Bảy năm trước, ngay xảy ra cuộc đại thảm họa, hôm đó nhịp sống vẫn diễn ra tấp nập hối hả như mọi khi. Bỗng một thảm họa kinh hoàng tên là bùng nổ hầm ngục đã xảy ra. Vì sự việc đó mà rất nhiều người bị chết, họ chạy loạn đến mức dẫm đạp lên nhau, tiếng kêu cứu ai oán vang vọng khắp nơi. Và bố mẹ Nam Chính cũng thế, vào cái ngày mà anh đánh mất mọi thứ trong gang tức đó, anh đã tự trách bản thân đến mức khóc ra máu. Anh tự hứa với lòng mình, mình chắc chắn sẽ trở thành thợ săn, sẽ toạc tứ chi của bọn chúng và tiêu diệt hết lũ quái. Và 7 năm sau, vào ngày hôm nay, trong công viên tưởng niệm trận thảm họa nam chính ngồi cúi gằm mặt uống cạn lon bia trong một góc tâm trạng nặng nề nghĩ thầm mình đã bị đá ra khỏi trung tâm huấn luyện thợ săn rồi chết tiệt anh tự mỉa mai lẩm nhẩm thợ săn á ria phải rồi anh nhớ lại khoảnh khắc lúc giám đốc gọi anh lại thành viên han sung jun tôi sẽ vào thẳng luôn vấn đề cậu không cần phải đến trung tâm huấn luyện nữa khoảnh khắc đó han dung jun như chết lặng anh ngơ ngác hỏi giám đốc sao cơ sao đột nhiên anh lại nói thế tại sao tôi lại bị đuổi chứ anh giám đốc giải thích nghe cho kỹ đây những người đã thức tỉnh chỉ mất vài tháng để có thể hoàn thành khóa huấn luyện trong phòng huấn luyện độc quyền và cậu cũng biết bọn họ thường sẽ ra mắt với tư cách thợ săn nhỉ nhưng anh bạn à cậu đã vượt quá thời hạn đấy được 7 năm rồi đấy sẵn đây tôi sẽ nói luôn tài năng của cậu còn thua cả rác nữa nếu chúng tôi giữ cậu lại danh tiếng của trung tâm chúng tôi cũng sẽ biến thành lát rưởi mất đám học viên phía sau bắt đầu bàn tán về han sung jun nhìn thấy nó đến đây mỗi sáng tập luyện và vô cùng kiên trì như thế nhưng thật sự không may thật kém may con khỉ thằng đó thật ngu dốt vì không biết vị trí của mình nằm đâu nhưng sao lại có một tên không thể gia tăng chút chỉ số nào tận 7 năm hả? Nghĩ đến những lời nói sỉ nhục rèm pha ấy, Nam Chính không kiềm chế được mà bóp vụn lon bia trong tay. Bàn tay anh run lên bần bật vì ấm ức, anh tự chất vấn chính mình, không mở khóa được các đặc tính độc nhất lẫn kỹ năng. Làm thế nào mà cả chỉ số của mình lại chẳng gia tăng gì cả chứ? Làm thế nào vậy? Bỗng phía sau lưng anh vọng lên tiếng nói người phụ nữ, bố con đã qua đời như thế nào? Đứa trẻ bên cạnh giơ tay nhảy cẫng lên xung phong, con, con biết, con nhớ này. Khi lũ quái sông đến, bố con đã qua đời vì cứu người đến tận lúc cuối cùng. Người mẹ khẽ gật đầu, đúng rồi đó, vậy nếu sau này con phải trải qua một chuyện gì đó khó khăn, con sẽ làm gì? Cô bé nhanh nhảo đáo, phải mạnh mẽ. Và không được từ bỏ, lời nói này của đứa bé đã khiến cho Han Sung Jun tỉnh ngộ. Đúng lúc đó, người mẹ đồng thời ôm chầm lấy đứa con bé bỏng vào lòng khen ngợi, con gái của mẹ mạnh mẽ thật đấy. Sung Jun tiến lại gần khẽ cúi đầu trước hai mẹ con như một lời cảm tạ khiến họ giật mình thốt lên. Ai? Nam chính không nói gì, cứ thế chạy một mạch về phía trước trước sự hoang mang của hai mẹ con kia. Anh nói với chính bản thân mình, đúng vậy, mình đã chịu đựng suốt 7 năm trời rồi, mình không thể dừng lại ở đây được, không, mình sẽ không từ bỏ đâu. Mặc kệ cơn mưa tầm tã, Sung Jun vẫn chạy một lèo đến nhà tìm gặp giám đốc. Nghe tiếng gõ cửa dồn dập, giám đốc nhẹ nhàng mở cửa. Thấy Sung Jun, giám đốc khó xử nói với anh, xin cậu hãy quay về đi. Sung Jun khẩn thiết năn nỉ, "Giám đốc, chỉ một lần thôi. Xin hãy giúp tôi thực hiện kỳ thi thợ săn một lần nữa, tôi không thể từ bỏ như thế này được." giám đốc cười nhạt nghiến chặt răng tức giận rít lên này thằng khốn kiếp sao mày không chịu hiểu hả nghe những lời này sung hun chết lặng lần nữa giám đốc chỉ trỏ vào người anh chỉ chết thậm tệ à hay là mày đến đây do số tiền phí đã bị mất một cách vô ích được rồi thằng chó tao sẽ trả lại một nửa tiền phí thành viên được chứ sung run hét lên không phải không phải vì tiền đâu tay giám đốc giáng vào mặt nam chính một cú váng đầu nam chính bị hất bay ngã dập dụi và đống rác một cách đau đớn giám đốc nở nụ cười khinh miệt nói với anh mày nói không phải vì tiền là sao hả thằng khốn thất bại sung run cúi gằm mặt xuống đất tủi nhục không nói lên lời anh ước rằng nếu như mình cũng có một đặc tính độc nhất à không nếu như mình chỉ có một chút tài năng thôi vậy thì bỗng hệ thống xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của anh tòa tháp thị luyện đang tán dương bạn vì ý chí kiên định sung run ngơ ngác tự hỏi tán dương á ai đó đúng lúc đó chân anh bị lún xuống dưới vũng nước sung hun sợ hãi la lên cái gì thế tiếng kêu cứu của anh vang vọng giữa màn mưa lạnh lẽo giám đốc đứng ở cửa luôn miệng quát tháo thật là cái thằng khốn này. Sao mày dám, vừa nói, anh ta vừa bước ra xem tình hình của Sung Jun. Cầm chiếc mũ của Sung Jun trong tay, giám đốc ngơ ngác tự hỏi, gì thế? Tên phiền phức, hừng, rứt lời, anh ta thẳng tay ném chiếc mũ của Sung Jun vào thùng rác. Nan chính lúc này vẫn đang chìm sâu vào vũng nước. Càng lún sâu, áp lực nước càng tăng, Sung Jun cảm giác mình không thở được. Một lúc sau, anh đã bị truyền tống tới một không gian hoàn toàn khác. Hệ thống xuất hiện thông báo với anh, tòa tháp thị luyện đã lựa chọn được tất cả những ứng viên phù hợp từ trái đất, trong đầu Sung Jun đặt ra vô số câu hỏi. Tòa tháp thí luyện á lại có trận thảm họa thứ hai diễn ra ư? Hệ thống hiện lên thông báo, "Xin hãy lựa chọn độ khó, phần thưởng mà bạn nhận được sẽ tương xứng với độ khó đã chọn." Sung Jun cắn môi suy tư, mình chẳng biết đang xảy ra chuyện gì nhưng linh cảm đang mách mình chọn cái này để nắm bắt cơ hội. Vừa chọn xong, Sung Jun lại bị đẩy đi nơi khác, hệ thống nói với anh, "Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thu được những kết quả theo mong đợi của mình sau khi kết thúc những gian khổ sắp tới. Bạn sắp tiến vào tầng thứ nhất của tòa tháp." toàn bộ chỉ số và trạng thái bất thường của những người thách đấu sẽ được khôi phục bạn đang tiến vào tầng thứ nhất của tòa tháp cuộc thí luyện sẽ bắt đầu sớm thôi hãy sẵn sàng nhé người thách đấu nhìn khung cảnh của tầng 1, sung Jun ngơ ngác đây là sa mạc sao âm thanh hệ thống tiếp tục vang lên vũ khí sẽ được trang bị một thanh kiếm từ đâu lao thẳng xuống cắm trước mặt nam chính hệ thống nêu ra nhiệm vụ mục tiêu của cuộc thí luận này chính là sống sót phần thưởng sau khi hoàn thành mở khóa một đặc tính độc nhất sung hun phấn khích đặc tính độc nhất á mình sắp nhận được thứ mà 7 năm qua đã vất vả khổ luyện để đạt được dưới dạng một món quà sao? Điên rồ thật, nghĩ rồi, anh nhìn vào hai lòng bàn tay của chính mình với ánh mắt không tin làm những gì gì đang diễn ra. Sung Hun tiến gần lại thanh kiếm lẩm nhẩm, trước tiên thì thanh kiếm này. Chưa kịp nói hết câu, vùng cát dưới chân anh bỗng trồi lên thứ gì đó. Sung Hun lảo đảo la lên, cái gì thế? Hệ thống tuyên bố, cuộc thí luyện sẽ bắt đầu. Tòa tháp thị luyện, độ khó đã được lựa chọn, Hazo, Golem cát đã xuất hiện. Nhìn Golem cát khổng lồ trước mắt, Sung Jun chỉ biết thốt lên điên thật. Hệ thống nhắc nhở anh, hãy sống sót trước khi Golem cắt trong một khoảng thời gian nhất định, thời gian còn lại 9 phút, 5 8 giây. Golem giơ chân định đạp thẳng xuống người nam chính, sung run hết cách chỉ đành vắt chân lên cổ bỏ chạy, vừa chạy anh vừa lầm nhầm chửi, khốn kiếp. Chạy được một đoạn, sung hun lại bị vấp chân, lảo đảo cắm mặt xuống đất. Hệ thống hiện ngay trước mặt anh, đọc thông tin trên bảng hệ thống, sung hun sợ đến xanh mặt, trong bảng có viết, hình phạt vì thất bại cuộc thí luyện cái chết. Nhờ cái thông báo đó, sung hun có nghị lực chạy nhanh hơn hẳn. Anh thầm nghĩ, mình thật sự có thể thoát khỏi lũ golem cắt bằng cách chạy trốn thế này sao? Dù trông có vẻ chậm chạp nhưng nó to nên thật ra lại rất nhanh. Lúc đầu ở trong môi trường sa mạc, sức bền của mình không thể chịu được 9 phút chạy liên tục. Thế giới này đưa cho mình một thanh kiếm và bảo mình hãy sống sót, nhưng nói thì ai mà chẳng làm được chứ? Một là bỏ chạy rồi kiệt sức mà chết, hai là chiến đấu rồi chết. Chết tiệt, làm sao mình thắng được thứ đó chứ? Thời khắc này, anh lại nhớ đến lời sỉ nhục chế nhạo của đám người ở học viện, thật không may, khốn kiếp, hắn thật ngu ngốc, chẳng biết vị trí của mình ở đâu. Sung Jun tức giận trước số phận nghiệt ngã, anh gào lên, chết tiệt, Golem các trong trí tưởng tượng của anh đã biến thành tay giám đốc. Hắn ta vừa chạy theo anh vừa cười khinh bỉ, trên thế gian này mày chẳng là cái thá gì hết. Sung Jun nghiến chặt răng tự chất vấn bản thân, mình sẽ vì cố chạy trốn mà chết một cách thảm hại sao? Không. 7 năm cố gắng trở thành một thợ săn, nói đến lý thuyết thì giờ mình có thể tự tin nói rằng mình biết nhiều hơn hầu hết các thợ săn cùng lĩnh vực. Nếu mình cứ tiếp tục bỏ chạy thì chẳng có tác dụng gì hết, ít nhất mình cũng phải tìm cách khác để sống sót quái vật dạng golem sẽ ngừng di chuyển nếu mình có thể phá hủy lõi năng lượng của chúng tuy nhiên lõi của chúng thường đặt ở những nơi khó chạm tới nếu đã vậy mình chỉ cần làm cho nó dễ chạm đến hơn là được nghĩ vậy anh liền bật người dùng thanh kiếm mà hệ thống đưa cho chặt đứt chân golem cát sức công phá của nhát chém khiến sung hun có chút trao đảo anh cố cắm chặt kiếm xuống cát để giữ thăng bằng cùng lúc đó golem cát đã bị mất thăng bằng ngã chõng choài sung run quan sát một hồi anh nhận định chính là lúc này mình có thể chạm đến được anh nhảy tót lên người golem cắt. nhìn ánh sáng đỏ trên lồng ngực golem sung run xác định ngay chỗ này anh dùng kiếm chém mạnh xuống kiếm của anh vậy mà lại bị bật ngược lại sung run há hốc miệng hoang mang lõi năng lượng của golem cất mới bị bị nứt một chút nhát chém vừa rồi chưa đủ để hạ gục nó sung run lúc đó mới ngộ ra cứng hơn mình tưởng cũng lúc đó golem cắt cũng đã vùng dậy sung run bất lực rít lên chết tiệt anh lần nữa cầm kiếm vùng dậy trong lòng suy nghĩ ước gì có thể đánh chúng thêm lần nữa chưa kịp chạm đến lõi năng lượng của golem cát anh đã bị nó tóm lấy nắm chặt trong tay âm thanh miệt thị lại văng vẳng bên tai sung run tao biết mà may chẳng là gì cả thật xui quá đi đồ khốn kiếp hắn thật ngu ngốc không biết lượng sức những lời nói này đã thực sự chạm đến đỉnh điểm trong con người sung run anh nắm chặt thanh kiếm ánh mắt hừng hực sắc khí hét lớn dừng lại câm mùng đi bọn khốn nạn vừa nói anh vừa phi kiếm về phía lõi năng lượng của golem thanh kiếm cắm sâu vào lõi năng lượng tỏa ra luồng điện cực mạnh golem theo đó cũng dần vỡ vụn tan biến thành từng màu Hệ thống vang lên thông báo, bạn đã hủy diệt lõi năng lượng của Golem cát, thời gian còn lại 7 phút 8 giây, bạn đã hoàn thành bài thí luyện. Theo tốc độ vỡ vụn của Golem, Sung Jun cũng vô định mà rơi xuống. Anh ngoi lên từ đống cát tự khích lệ bản thân, mình làm được rồi. Mình đã giết chết Golem cát rồi sao? Mình ư? Ngay cả khi ấy cũng khó khăn lắm mình mới thắng được nó. Hệ thống tiếp tục gửi đến thông báo, chúc mừng, bạn đã vượt qua tầng đầu tiên của tháp thí luyện, Sung Jun bật cười hạnh phúc, mình sống rồi. Hệ thống công bố phần thưởng, phần thưởng vượt qua bài thí luyện là mở khóa đặc tính độc nhất Phần thưởng vượt qua bài thí luyện của bạn là nhận được 1000 điểm. Phần thưởng kèm theo cho bạn khi vượt qua bài thí luyện là kỹ năng hồi phục cấp tốc, phần thưởng kèm theo cho bạn khi vượt qua bài thí luyện là nhận được 500 điểm. Sung Jun đứng hình mất 5 giây, âm thanh hệ thống vang lên dồn dập, bạn đã mở khóa một đặc tính độc nhất, bạn đã được phong đặc tính độc nhất chiều hồn. Anh không thể tin được, 7 năm vừa qua mình thật sự đã rất cố gắng nhưng thứ duy nhất mình nhận lại là sự khinh miệt và những lời mỉa móc. Mình cũng có thể trở thành một thợ săn, tuy nhiên, tất cả những chuyện này chỉ có thể xảy ra nếu mình sống sót. Nghĩ đến đây, anh trần mắt khi nhìn thấy thứ trước mặt hở cái gì đây ở chỗ golem cát chết xuất hiện một đám xương đen hệ thống đưa ra lựa chọn cho sung Jun. đặc tính độc nhất của bạn trêu hồn đã được kích hoạt bạn có muốn hấp thụ linh hồn của golem cát không có hoặc không sung run tự hỏi trong đầu linh hồn hấp thụ màn xương lên này là đặc tính độc nhất của mình sao nghĩ vậy anh liền đưa ra lựa chọn của mình làn xương đen kia tự động được hút vào trong cơ thể anh trước sự ngỡ ngàng của sung hun hệ thống hiển thị bạn đã hấp thụ linh hồn của golem cát độ thành thạo của bạn đã tăng lên 7%. Nhìn lần xương đen cơ thể đang hấp thụ, sung Jun tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến ngay cả lõi năng lượng của Golem Cát cũng sồng sọc xông vào cơ thể anh, sung Jun giật mình la toáng lên. Hệ thống cập nhật số liệu hiện tại, số lượng linh hồn 1 trên 5, nam chính tự hỏi, mình có thể cảm nhận được linh hồn, thế tức là mình có thể chữ được linh hồn nếu mình tiếp tục hấp thụ thêm. Nếu mình cố làm như thế này, thông báo của hệ thống cắt ngang suy nghĩ của anh, bạn có thể tăng chỉ số vĩnh viễn bằng cách hấp thụ chỉ số của linh hồn ta thu thập được, sức mạnh tăng lên 3, thể lực tăng lên 2. sung jun tỏ ra rất kinh ngạc khi mình có thể cảm nhận được nó cảm giác như năng lượng đang tràn ra khắp cơ thể chỉ số sức mạnh của mình thực sự tăng lên mình không thể gia tăng chỉ số trong 7 năm trời cuối cùng thì có thể tăng cường chỉ số bản thân thông tin của anh trên hệ thống cũng được cập nhật lại đặc tính chiêu hồn độ thành thạo 7%. cơ bản bạn có thể hấp thụ linh hồn của người chết và sử dụng theo ý muốn nâng cao bạn có thể tăng chỉ số vĩnh viễn chỉ số tăng lên tỷ lệ thuận với chất lượng và cấp bậc của linh hồn bạn sử dụng nâng cao bạn có thể trữ và sử dụng các linh hồn số lượng linh hồn được chữ lại tăng theo cấp độ. Sung Jun không giấu nổi niềm vui hiển hiện rõ trên nét mặt. Anh thầm nghĩ nếu mình trở lại với kỹ năng này, mình có thể trở thành một thợ săn. Trước mặt Sung Jun lúc này đột nhiên xuất hiện một cánh cổng không gian. Hệ thống nói với anh hãy di chuyển vào phòng chờ. Nhìn cánh cổng trước mặt, nam chính có chút e rè. Nhưng sau cùng anh vẫn chọn tiến vào trong. Vừa bước vào cánh cổng anh vừa lẩm nhẩm đoán là lúc này mình không có sự lựa chọn nào khác. Do chưa quen với tốc độ dịch chuyển của cánh cổng nên khi truyền tống ra ngoài không gian, anh đã bị ngã dập rụi vết thương trên người theo đó dỉ máu nhiều hơn trước sung run nằm bẹp dưới đất mệt mỏi nói khi thật vết thương của mình càng ngày càng tệ hơn mình nghĩ lời vừa nói khỏi miệng toàn thân anh bỗng chốc tỏa ra luồng khí kỳ lạ sung run đứng dậy ngơ ngác nhìn từ trên xuống dưới cơ thể mình anh ngạc nhiên phát hiện ra ừ các vết thương đã được chữa lành cơ thể mình được hồi phục sau khi cuộc thí luyện kết thúc hả mình chảy máu nhiều quá tạm quên vậy mà sao họ có thể chỉ đặt mỗi một cái giường trong cái phòng to tổ bố thế này cơ chứ nói rồi anh mệt mỏi nhảy thẳng lên chiếc giường êm ái Sung Jun tự hỏi bản thân, mình nên làm gì bây giờ? Mình có thể thoát khỏi tháp không? Cái tháp, lý do gì mà nó triệu hồi mình đến nơi này? Hệ thống bất chợt xuất hiện ngay trước mặt anh thông báo, bạn có thể sử dụng 5 lệnh sau: thông tin, lưu trữ, cộng đồng, kho đồ, thí luyện. Bằng cách nói lệnh ở dưới sẽ kích hoạt hiệu lệnh. Sung Jun bật người dậy, năm câu lệnh ư? Được thôi, hãy tập trung vào việc sinh tồn đã, thí luyện. Hệ thống báo cho anh, thời gian đến lúc tầng 2 thí luyện mở 23 giờ 21 phút, bạn chưa thể chọn thí luyện, vui lòng chờ, Sung Jun đọc xong chỉ biết thở dài, biết ngay, có rất nhiều thí luyện. Anh lựa chọn cộng đồng, hệ thống nhắc nhở, bạn đã vào cộng đồng độ khó, khó, đồng thời khi đó, một nhóm chat hiển hiện trên bảng hệ thống. Mọi người dung giả bàn luận với nhau trong nhóm chat này về chuyện mình được vào trong tòa tháp, Sung Jun ngộ ra, ồ, thì ra đây là cái gọi là cộng đồng. Mọi người trong chat đều bối rối, mà có vẻ như có người không phải là thợ săn cũng bị lôi vào đây. Đột nhiên mọi người bị cấm chat, hệ thống thông báo, quản trị viên XXX đã tham gia, đàm thoại đã bị vô hiệu hóa. Sung Jun giật mình thốt lên, Hả, à, quản trị viên. Quản trị viên tham gia vào nhóm chat, người này nhắn vào nhóm, chúng tôi có thông tin quan trọng để chia sẻ cho những ai đã vượt qua bài thí luyện. Sung Jun nghĩ thầm, thông tin quan trọng, mình không biết cách để quay trở lại, mình cần nhớ lại tất cả thông tin này, tập trung vào. Quản trị viên tiếp tục nhắn vào cộng đồng, chúng tôi sẽ dạy các bạn cách sử dụng điểm bạn nhận được trong quá trình thí luyện. Số điểm được dùng như tiền tệ trong tháp thí luyện và đơn giản nhất thì hãy dùng chúng trong cửa hàng. Các bạn cũng có thể dùng cộng đồng để cho hoặc nhận điểm từ người khác. Trong tháp thì luyện bạn sẽ không thể uống bất kỳ một giọt nước nào nếu như bạn không có điểm, và điểm chỉ có thể nhận thông qua các bài thi luyện. Nam chính tròn mắt, điểm chỉ có thể nhận trong thí luyện. Nói cách khác mình cần làm mọi thứ để có thể làm quen với luật của tòa tháp, việc mình không được uống nước nếu như không có điểm, có nghĩa là để có điểm, mình bắt buộc phải vào thí luyện. Tin nhắn cuối mà quản trị viên nhắn là, đó là tất cả những gì chúng tôi muốn thông báo, sau đó người này liền thoát nhóm, đoạn chat cũng được mở khóa trở lại. Sung Jun ôm đầu bất lực lẩm nhẩm, mình tưởng mình có thể trở thành một thợ săn nếu như mình quay trở lại anh nước mắt nhìn chằm chằm về phía thanh kiếm ban đầu được hệ thống gửi đến mình không thể làm gì nhiều chỉ với mỗi thanh trường kiếm nghĩ vậy sung run vào cửa hàng trên hệ thống chọn mua một cái khiên bảo vệ anh tranh thủ tập luyện mua vài đường kiếm tập làm quen sung dung trầm tư suy nghĩ mọi thợ săn đều mất các chỉ số khi họ bước vào tòa tháp nhưng nó có vẻ dễ hơn khi họ học lại chiêu thức mà trước kia họ đã sở hữu đó là lý do mình không thể quên rằng mình và họ không có chung xuất phát điểm nếu mình không tập luyện sẽ không có cách nào mình có thể bắt kịp họ luyện tập một hồi sung run toàn thân mồ hôi đầm đìa nằm bẹp xuống đất mồ hôi của anh thế mà lại bay ngược lên không trung sức khỏe hồi phục lại nguyên bản như ban đầu sung run vương vai phấn khích hoàn hảo nhờ ơn khả năng hồi phục của phòng chờ mà mình có thể tập luyện dễ dàng hơn mình có thể tập thêm cho cuộc thí luyện sau một cách dễ dàng âm thanh ọp ẹp từ bụng anh bỗng văng vẳng bên tai khiến tinh thần nam chính có chút giảm sút anh tự hỏi mình nên làm gì với cơn đói bụng đây sau một hồi nghĩ ngợi anh quyết định mở kho đồ lên ngắm nghía một lúc lâu sung run nghĩ bụng mình chỉ còn lại 40 điểm để tiêu nếu mình không nhận được phần thưởng thêm, mình có mà mơ mới dám mua một cái khiên. Hệ thống nhắc nhở nam chính, thời gian mở tầng thí luyện thứ hai là 17 phút 17 giây. Sung Jun cảm thán, thời gian trôi nhanh hơn mình nghĩ đấy, ngay cả kênh chat cũng bối rối giờ khá là yên ắng vì sắp tới giờ mở cửa cuộc thí luyện thứ hai rồi. Mình có thể sống sót lần nữa không? Không, mình sẽ sống sót. Thời gian mở tầng thí luyện thứ hai chỉ còn 10 giây, hệ thống đếm ngược thời gian, đến khi hết giờ, hệ thống lần nữa thông báo, thời gian mở tầng thí luyện thứ hai không giây. Bạn có muốn vào tầng 2 tháp thí luyện không? Sung Jun không chần chừ mà bước vào trong. Vừa bước sang tầng 2, hệ thống đã liên tục gửi thông báo, bạn đã tiến vào tầng 2 tháp thí luyện, tháp thí luyện lựa chọn độ khó, khó. Nhìn khung cảnh phía xung quanh, Sung Jun độc thoại, mình đoán lần này là một khu rừng. Hệ thống nói với anh, mục tiêu của cuộc thí luyện lần này là ám sát, ám sát tộc trưởng yêu tinh trong khoảng thời gian giới hạn. Sung Jun tự hỏi, tộc trưởng yêu tinh ư? Anh nhìn xuống vách núi trước mặt. Bên dưới là một ngôi làng toàn yêu tinh được canh giữ nghiêm ngặt. Sung Jun giữ người, một ngôi làng yêu tinh ư? Nhìn số lượng yêu tinh, anh bối rối, vậy bọn chúng muốn mình chui vào nơi IV kép ở đầm lầy của bọn yêu tinh và đánh bại tộc trưởng của chúng đám yêu tinh bên dưới liên tục truyền đến âm thanh kỳ lạ cổng làng được canh giữ bởi những con lực lượng vô cùng nghiêm ngặt nam chính núp trong bụi cây quan sát tỉ mỉ anh suy tính thông thường trong những thử thách nếu một tộc yêu tinh có kẻ canh gác có thể đoán được tộc đó cũng thợ săn việc chiến thắng thành công một thợ săn yêu tinh rất khó để nói trước nhưng vấn đề vẫn là số lượng yêu tinh tại đó để đánh bại hết bọn yêu tinh thì cần ít nhất là một đội bao gồm các thợ săn hạng e trở lên mới có thể đảm bảo sống sót mình nên làm gì đây vô vọng thật sự giờ cứ rút lui lên kế hoạch rồi quay lại tiếp đột nhiên sung jun nở một nụ cười gian manh anh phấn khích ra mặt nghĩ ra rồi cách để hoàn thành vòng tập luyện này trong một góc kín của khu rừng anh mở bảng hệ thống trước mặt thu thập củi và lửa miệng lầm nhầm. tốt lắm như vậy là có đủ gỗ nhóm lửa rồi giờ thì anh liếc nhìn bảng hệ thống cầm ngọn được trong tay dí sát vào màn hình vậy mà ngọn được lại được thêm vào kho đồ một cách thành công sung run phấn khích reo lên ồ thành công rồi tuy trong lũ yêu tinh lúc nào cũng chỉ độ bọn chúng thực ra là một loài khá siêng năng. Những thợ săn luôn đi săn vào buổi sáng và quay lại khi mặt trời lặn, từ giờ đến lúc đó vẫn còn nhiều thời gian. Cách duy nhất hoàn thành vòng này, vòng có độ khó ở mức cam go nhất với số lượng lớn những con quái vật cấp cao là lửa. Nhìn hai con yêu tinh nói chuyện trí chóe trước cổng, Sung Jun núp sau gốc cây gần cổng làng suy nghĩ, theo như hiệp hội thợ săn thì bọn yêu tinh canh gác không phải lúc nào cũng đứng gác, chúng có thể quay về làng để ăn và nghỉ ngơi. Nhân lúc chúng đang giao ca, ít người canh, Sung Jun chạy thật nhanh, tìm cơ hội ném đuốc gần nó. Đám lửa nhanh chóng lan rộng khiến lũ yêu tinh phải huy động lực lượng dập lửa. Kế sách trong đầu Sung Jun lúc này là, nếu dùng lửa để cô lập ngôi làng thì mình cũng không phải lo đối mặt với lũ yêu tinh thợ săn quay về nữa. Trước lúc đó mình phải giết được hai tên yêu tinh thợ. Yêu tinh thợ khi đó đang cấp tốc tiếp ứng nước để dập lửa. Chúng tìm đến hồ nước trong làng, vận chuyển một cách thô sơ trở về. Vừa cúi xuống múc nước, Sung Jun đã có mặt ngay sau lưng nó, con yêu tinh cũng đã nhận ra bất thường nhanh chóng quay đầu nhìn. Chưa kịp để nó định thần, Sung Jun đã dùng kiếm mạnh tay kết liễu nó. Giải quyết xong anh nhờ hệ thống kích hoạt đặc tính độc nhất chiêu hồn, thu hồn của yêu tinh thợ kia. Sung Jun mừng ra mặt lẩm nhẩm, đúng rồi, phải như vậy chứ. Hệ thống thông báo, bạn đã hấp thụ linh hồn yêu tinh, độ thành thạo tăng lên 9%. Bỗng tiếng kêu quen thuộc vang lên, một con yêu tinh cao lớn lù lù xuất hiện sau lưng nam chính. Sung Jun giật mình thốt lên là một lính canh. Con lính canh tức giận đập mạnh tay về phía Sung Jun, anh nhanh tay dùng khiên đỡ lấy đòn tấn công của nó. Trong tình thế bị chèn ép, hết cách, Sung Jun đành ra lệnh cho hệ thống hấp thụ. Hệ thống nhận khẩu hiệu lên tiếng đã sử dụng lượng linh hồn dự trữ, chỉ số của bạn sẽ được tạm thời tăng cường, sức mạnh tăng 4, nhanh nhẹn tăng 2. Khi đã có được sức mạnh, Sung Jun liều mình xông lên đánh nhau với con lính. Sau một hồi vật lộn, anh đã thành công hạ gục con lính, tiếp tục hấp thụ linh hồn nó, kỹ năng hồi phục cấp tốc cũng được tái tạo. Sung Jun suy tư, chỉ cần sơ suất một chút là mình nguy to rồi. Vừa hấp thụ xong linh hồn của con lính, Sung Jun liền nhận được thông báo: "Đã sử dụng lượng linh hồn dự trữ, chỉ số của bạn sẽ được tạm thời tăng cường, sức bền tăng 4, sức mạnh tăng 2, nhanh nhẹn tăng 3." nam chính tỏ ra ngạc nhiên ồ tên gác đó còn tăng sức bền của mình nữa tốt lắm cứ thế này thì đừng lo chiến đấu với mấy tên lính khác cũng sẽ giảm bớt anh băng qua đám lửa không ngần ngại mà đi thẳng vào làng của đám yêu tinh thấy anh mà chúng lộ rõ nét hoang mang nhìn sơ qua sung run xác định số lượng ba thợ một lính gác và một tộc trưởng già tổng cộng có năm tên nếu đề phòng bọn lính khác vậy đánh bại tên tộc trưởng cũng không thành vấn đề nhờ việc hấp thụ bọn lính gác mà mấy tên thợ này chẳng si nhê gì nữa nghĩ vậy anh một mạch xông lên giết chết đám yêu tinh cả đường ánh mắt luôn hướng về tộc trưởng chờ thời cơ ra tay với hắn mấy con lính ồ ạt chạy lại ngán đường dùng vũ khí tấn công sung run nhưng đã bị nam chính cản phá bằng khiến tuy là đã mạnh hơn nhưng quá trình tiêu diệt vẫn khá mất sức anh quan sát thấy bọn lính gác tách ra khỏi tên tộc trưởng rồi có vẻ bọn này không còn bảo vệ hắn nữa vậy nghĩa là vật cản duy nhất chỉ còn lại lũ canh gác này thôi anh gào lên dồn hết sức mạnh vào đòn đánh tiếp đó xông về phía lũ canh gác một kiếm đâm mạnh vào vùng bụng đám canh gác kêu lên thoi thóp rồi gục dưới tay anh lúc này chỉ còn duy nhất tên tộc trưởng già hắn khua khua cây gậy trong tay vòi rồng lửa hừng hực phun ra sung Jun có chút bối rối trước tình huống bất ngờ này anh lấy khiên gồng sức che chắn để tránh bị thương sau một hồi phun lửa tên tộc trưởng cũng kiệt lực sức chiến đấu ngoan cường của sung Jun đã chiến thắng ngọn lửa mang tính hủy diệt kia thấy anh từ trong đám lửa đi ra tộc trưởng sợ đến mức đổ mồ hôi hột hệ thống thông báo nam chính đã đạt thành tựu người chịu lửa thành kỹ năng kháng lửa ánh mắt sung Jun bừng lên ngọn lửa hừng hực khí thế anh trầm giọng bọn này chết chắc rồi anh và tên tộc trưởng đứng quan sát đối phương hồi lâu sau một lúc tộc trưởng mới quyết tâm ra tay trước vẫn chiêu cũ lão ta lần nữa phóng lửa về phía nam chính lần này sung run không dùng khiên để phòng ngự nữa anh chủ động lách qua vòi lửa chặt đứt cánh tay của tên tộc trưởng lão ta đau đớn gào lên trong tuyệt vọng tròn mắt nhìn hai cánh tay chảy máu đầm đìa nhân lúc sung run mất cảnh giác nó quyết định bỏ chạy thật nhanh vào trong lán trại của mình nam chính đương nhiên không dễ gì tha cho nó anh một mạch đổi theo vào trong dùng kiếm cắt đứt tấm màn che cảnh tượng trước mắt khiến sung run sững người lão tộc trưởng quỳ gối trước mặt anh ôm hai con yêu tinh nhỏ vào lòng vẻ mặt đều tỏ ra rất đáng thương một bàn tay yêu tinh nhỏ run run hướng về chân sung dung nó ôm lấy chân anh nước mắt lưng chồng kêu lên âm thanh yếu ớt nam chính tự hỏi lòng mình đó là bọn mày cũng coi trọng gia đình sao vẻ mặt anh tối sầm lại tâm trạng rơi vào trầm tư mảnh ký ức đau thương khi xưa lại xuất hiện tiếng mẹ anh vang lên sung run nhanh chạy đi con sẽ sống sót thôi nhưng cơ hội anh mất tập trung con yêu tinh nhỏ dưới chân liền rút ra lưỡi giáo từ sau lưng ánh mắt nó thay đổi hoàn toàn vẻ mặt hung tợn cầm lưỡi giáo tấn công anh di du nhanh chóng phát giác ra chiêu trò của nó anh dùng chui kiếm đập thẳng vào đầu yêu tinh nhỏ nói lớn ngu ngốc thật đấy dù tao có biến thành ma thì tao cũng sẽ diệt hết quái vật bọn mày Rút lời anh không chần chừ mà tiễn hết đám yêu tinh còn lại về tay phương cực lạc ngắm gà hỏa thân âm thanh hệ thống vang lên chúc mừng bạn đã hoàn thành phần 2 của tháp thí luyện nhìn cái khiên tàn tạ trên tay sung run lẩm nhẩm mình không thể dùng cái khiên này được nữa nhờ mày mà tao vẫn còn sống đấy nay đúng là suýt soát thật nhìn đoạn tin trong nhóm chat anh tự hỏi một nửa số thành viên chết rồi sao dữ dội thật anh đặc biệt chú ý tới tin nhắn mà người tên huyên xeo di nhắn trong nhóm chat tôi dùng phiếu câu hỏi để tìm ra cách trở về trái đất rồi sung dung phấn khích chất vấn chính bản thân có cách trở về trái đất á thông tin trong một năm khẩu lệnh có thể dùng trong tháp thí luyện bảng hệ thống hiển hiện thông tin tra cứu xin hãy viết ra câu hỏi câu hỏi đã được gửi đi điều hành viên sẽ gửi câu trả lời khi lên tầng mới sẽ nhận một phiếu câu hỏi Nam chính tự nhắc nhở bản thân, mình có thể dùng phiếu câu hỏi vào đó. Bằng việc chia sẻ các thông tin đã biết được từ phiếu câu hỏi, phòng chat để trở thành nơi chia sẻ những điều bạn khám phá được. Bỏ qua các chi tiết phụ thì đây là điểm chính, khi hoàn thành tầng 5 thì có bán một đá trở về tạm thời mà bạn có thể dùng để trở về trái đất vài ngày. Còn có thông tin là khi vượt qua tầng 7 thì sẽ có một đợt mở rộng hệ thống diện rộng và sẽ có bán vật phẩm trở về trái đất vĩnh viễn. Sung Jun nghĩ thầm, nếu mình trở về trái đất với khả năng và biểu hiện hiện tại thì mình có thể trở thành một thợ săn cấp A. Bảng đặc tính hiện tại của anh cũng đã được cập nhật sau khi hoàn thành nhiệm vụ tầng 2, chiêu hồn thuật hiệu suất 65%, tác dụng cơ bản có thể hấp thụ linh lực và dùng theo ý muốn, tác dụng thêm 1, có thể tăng vĩnh viễn chỉ số. Mức tăng dựa vào cấp bậc và chất lượng của linh hồn, tác dụng thêm 2, có thể cất chữ và sử dụng linh hồn, số lượng tăng theo cấp bậc của bạn. Nam chính hào hức đến vào đầu bứt tai, nếu mình có năng lực này trên trái đất thì đúng là hời quá rồi, mình muốn đến trái đất. Mình mới chỉ hoàn thành tầng 2 thôi, còn lâu mới đến tầng 8. Tích cực lên nào, chỉ số từng là chống không của mình giờ đang ở mức trung bình và đang tăng lên đến 20 đấy. Tổng hợp thông tin trên bảng hệ thống của nam chính, Han Sung Jun, sức mạnh 18, độ bền 15, nhanh nhẹn 19, ma lực 7, đặc tính chiêu hồn thuật, kỹ năng hồi phục nhanh, chống lửa, chống đau đớn. Sung Jun cởi chiếc áo rách nát bên ngoài ra, tích cực hấp thụ thành quả vừa đạt được, mình đã mạo hiểm mạng sống để lấy năm linh hồn, hấp thụ chúng trước đã. Sau khi hấp thụ, các chỉ số đều tăng lên đáng kể. Bản thân Sung Jun cũng cảm nhận rõ rệt, mình đang tràn đầy sức mạnh, anh chạy một mạch để giải phóng năng lượng, thâm tâm tự hỏi là thứ mình từng nghe nói sao thế giới vượt trên cả con người. Cứ thế, Sung Jun thỏa sức chạy nhảy loanh quanh khắp căn phòng chờ. Anh phấn khích đến nỗi không kịp phanh lại, đâm dầm vào bức tường trước mặt. Chính anh cũng phải bật cười bản thân mình vì tăng lên đột ngột nên cơ thể mình không chịu đựng nổi. Anh ra lệnh cho hệ thống mở cửa hàng. Sung Jun đã đầu tư 2.100 điểm để mua một cái khiên mới. Thông tin về vật phẩm, khiên cây to được một hắc pháp sư tạo ra từ một cái cây to đã chết. Khi độ bền giảm thì bút sẽ được kích hoạt. Nam chính mở túi độ lên xem một lượt tự độc thoại, dùng thêm trang bị được thưởng lần trước nữa thì hoàn hảo. Sau gam thép bên tốc độ phản ứng cộng 5%, tốc độ tấn công cộng 10%, làm từ thép đen, đã hấp thụ ma thuật hắc ám, áo choàng sát thủ tất cả giác quan trừ 10%. Khi nhanh nhẹn giảm xuống dưới 50 thì các chỉ số tăng 5, tác dụng ma thuật, tốc độ chuyển động sẽ tăng trong vòng 1 phút, thời gian hồi chưa là 24 giờ. Nam chính thở dài suy nghĩ, mình sẽ tập làm quen với tất cả trang bị và chỉ số trước thử thách tiếp theo và mình sẽ trở nên mạnh đến nỗi không một ai có thể tiếp cận mình sau khi luyện tập kỹ lưỡng sung jun chính thức bước vào vòng thử thách tiếp theo vừa bước chân qua cửa hệ thống đã thông báo đã tiến vào tầng thứ ba của tháp thí luyện tháp thí luyện độ khó đã chọn khó chủ đề của thử thách này là đấu tay đôi sung jun rất cẩn thận quan sát xung quanh khung cảnh này khiến anh phải thốt lên hang động sao hệ thống nhắc nhở sau 10 giây vệ binh bóng tối sẽ tiến vào chỉ sau cái chớp mắt thời gian còn lại 5 giây sung jun cần chắc con dao quan sát kỹ càng nó có thể tiến vào từ mọi phía như golem các vậy chuẩn bị sẵn sàng nào hệ thống đếm ngược thời gian ba hai một vệ binh bóng tối đang tiến vào nam chính tỏ ra khá lúng túng vệ binh kia vậy mà ở ngay sau lưng anh lúc anh nhận ra nó đã ra tay rạch một đường trên cơ thể sung run không những thế còn nở một nụ cười vô cùng quỷ dị Ji u nghiến chặt răng nhìn đối thủ hệ thống cũng gửi đến lời cổ vũ hãy đánh bại vệ binh bóng tối đốp lách gang sung dung dùng chân đạp cho tên vệ binh bóng tối một cước nhưng hắn lại nhanh chân né được cả hai mặt đối mặt người thì cầm dao kẻ thì cầm kiếm Dây sau vệ binh bóng tối phủ đầu bằng một màn nhe răng chấn động những chiếc răng nhọn hoát cùng chiếc lưỡi dài thuê lời của hắn khiến cho sung jun đổ mồ hôi do vừa nãy sung jun bị vệ binh bóng tối làm trọng thương nên bắt buộc anh phải kích hoạt kỹ năng phục hồi cấp tốc sung jun nghĩ nếu vừa nãy không kịp tránh thì nó đã bổ ngang xương sống mình rồi bỗng dưng lúc này di du nhận ra điều gì đó anh quan sát kỹ và tự hỏi khoan đã tư thế đó là chuyện mà anh không ngờ đến chính là việc tên khốn vệ binh bóng tối có vẻ như đang bắt chước nhất cử nhất động của anh nhưng Sung Jun liền gạt mọi suy nghĩ trong đầu và quyết định xông lên cứ đánh là biết thôi. Sung Jun quyết liệt nhảy một cú dứt khoát tiến thẳng đến chỗ vệ binh bóng tối, sau đó anh dùng con dao gam chém một nhát rạch ngang cơ thể của vệ binh bóng tối. Vệ binh bóng tối bị bất ngờ liền quay sang nhìn Sung Jun đầy phẫn nộ. Ngay sau đó máu phun lên không ngừng, Sung Jun đã thành công khiến cho vệ binh bóng tối trọng thương. Tuy nhiên hắn ta lại có thể tự mình chữa trị vết thương chỉ trong giây lát. Thấy thế Sung Jun nhếch miệng cười, ha ha, có vẻ hắn dùng được kỹ năng trị liệu. Không để Sung Jun nghỉ ngơi một giây nào, vệ binh bóng tối lại hùng hục lao tới như châu húc mà. Sung Jun nhanh chóng vào thế phòng thủ, vệ binh bóng tối lại thay đổi tư thế giống hệt như Sung Jun. Sung Jun khó chịu nghĩ, biết ngay mà, tên quái vật này đang bắt trước mình. Sung Jun liền dùng chân đạp tên quái dị này một phát. Vệ binh bóng tối thấy Sung Jun ra chiều nào là làm theo ngay lại chiều đó. Trong tình thế này, Sung Jun thầm nghĩ, nếu vậy mình có thể lợi dụng điểm yếu trong kiếm thuật của bản thân để đánh bại nó. Cả hai lao vào đánh nhau rất quyết liệt không phân biệt nổi thắng thua. Mọi chuyện có vẻ như đang theo ý của Sung Jun anh nghĩ đúng rồi cứ như vậy không ngờ khi sung jun còn đang lên kế hoạch trong đầu thì tên vệ binh bóng tối kia đã cầm thanh kiếm chĩa thẳng vào mặt anh kết quả một tiếng cắt như xé ngang không gian di du sững sờ dừng lại với một vết cắt trên cổ đang không ngừng đổ máu anh tự hỏi cái cái gì thế vệ binh bóng tối trước thời cơ liên tục tấn công sung jun lúc này vừa bị thương lại trong thế bị động sung jun chỉ biết giơ tay lên chống đỡ di càng nghĩ càng thấy không thể tin nổi đó không phải là tình cờ tên đó tiến bộ trong thời gian ngắn vậy sao cùng lúc đó vệ binh bóng tối tung một cước tấn công trực diện về phía súng jun nhưng sung jun thân thể đột nhiên cực kỳ nhanh nhẹn thấy thế hai mắt của tên vệ binh bóng tối đỏ rực lên thể hiện hắn đang vô cùng phẫn nộ thì ra sung jun đã sử dụng áo choàng sát thủ anh kích hoạt đặc tính của vật phẩm làm tăng 15% tốc độ di chuyển sung jun nghĩ rằng mình không thể kéo dài thêm nữa mình cần kết liễu nó trong một phút thời gian còn lại cũng chỉ là chưa đầy một phút lúc này vệ binh bóng tối đã sục sôi lắm rồi hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía của sung jun Sung Jun đã được tiếp thêm năng lượng thì lao như tên bắn đến chỗ vệ binh bóng tối. Vệ binh bóng tối tấn công trước bằng một nhát chém tấn công vào cổ Sung Jun nhưng Sung Jun đã nhanh chóng né được. Tên vệ binh bóng tối bị hững một nhịp nên vô cùng tức giận. Cơ hội đến Di du cầm dao trên tay chém thẳng vào cổ của vệ binh bóng tối khiến cho hắn không kịp phòng thủ. Sung Jun tận dụng cơ hội xuyên thật mạnh một đường qua thanh quản của vệ binh bóng tối. Sau đó nam chính nở một nụ cười mãn nguyện, thành công rồi. Thế nhưng Sung Jun đã quá coi thường sức mạnh của vệ binh bóng tối anh không biết rằng chị vì một chút lơ là của mình đã khiến anh phải gánh lấy hậu quả vệ binh bóng tối hắn không những tự khôi phục một cách nhanh chóng mà còn chớp thời cơ dùng vũ khí của mình lấy luôn cánh tay của sung jun sung jun hoảng hốt nhìn cẳng tay phải lìa khỏi cơ thể máu bắn tóe ra khắp nơi khiến nam chính kêu lên trong đau đớn sự kiên cường của sung jun thể hiện rõ qua đôi mắt của anh anh không nản lòng mà tự dặn mình rằng vẫn chưa xong đâu mình cần tập trung hơn nữa còn tên vệ binh bóng tối sau đòn đánh vừa rồi hắn như thể bị bất động sung jun tỏ ra vô cùng khó hiểu anh tự hỏi nó không di chuyển sao ngay cả khi khả năng trị liệu cao cao đến đến vật, nó cũng cần thời gian để phục hồi. Nam chính nhận ra rằng cơ hội giết nó đã đến rồi, nhưng mà một cánh tay của anh đã lìa khỏi cơ thể hơn nữa tay đó còn giữ thanh kiếm, anh suy nghĩ không có kiếm thì giết kiểu gì đây. Thông báo của thí luyện vang lên, 15% tốc độ di chuyển, thời gian còn lại là 11 giây. Quả thật đến lúc này sung run không thể nghĩ được gì nhiều, tay trái cầm thanh chắn đầu thì nghĩ, đúng rồi, như này thì điên thật đấy. Nhưng sau đó tự nhủ với chính mình, nhưng cố gắng rồi chết vẫn còn hơn là chết vô ích thế này và thế là bằng tất cả sức mạnh còn lại của mình sung jun đã quyết tâm lao lên chiến đấu với tên vệ binh bóng tối kia vệ binh bóng tối thấy sung jun lao đến thì giật mình gầm lên một tiếng rất lớn phía trước sung jun lao đến như một mũi lao vệ binh bóng tối cũng không nhượng bộ hắn giữ chặt vũ khí của mình thế lên một tiếng ma dợ chỉ đợi nam chính lao đến có lẽ hắn không thể ngờ rằng đối thủ của mình bị thương mà có thể nhanh đến mức độ như vậy hắn chỉ biết dương mắt lên nhìn nam chính kết liễu mình bằng một đòn không thể uy lực hơn sau tiếng hét lên đau đớn vệ binh bóng tối cuối cùng cũng rơi bịch xuống đất Bằng chút hơi thở cuối cùng, con quái này cố gắng gượng đứng lên chiến đấu tiếp nhưng thật tiếc cho hắn Sung Jun đã hạ quyết tâm đến cùng. Đứng trước gương mặt be bé bét máu đang run lên bần bật nam chính của chúng ta, dùng một tay đập hết lực xuống cơ thể vệ binh bóng tối và nguyền rủa chết đi. Sự quyết tâm đã làm cho sức mạnh của Sung Jun tăng hơn bội phần, tên vệ binh bóng tối càng hét thì Sung Jun càng đánh mạnh hơn khiến hắn ta tan xương nát thịt. Đến phần đầu cũng bị Sung Jun làm lìa khỏi xác. Cuối cùng Sung Jun cũng được đền đáp xứng đáng, anh thành công giết chết vệ binh bóng tối. Chính vào lúc này thông báo hiện lên, chúc mừng bạn đã hoàn thành tầng 3 của tháp thí luyện. Bạn đã tiến vào phòng chờ tại tầng 4, mọi ảnh hưởng và vết thương đều đã được chữa lành. Sung Jun đã có thể lấy lại căng tay của mình, anh từ từ lấy lại cảm giác. Sung Jun đưa tay sờ lên tường, sau đó anh kiểm tra lại sức mạnh của bàn tay bằng cách tung một cú đấm thần trưởng vào bờ tường. Quả nhiên nó vẫn uy lực như ngày nào, khối tường mạnh như vậy cũng bị Sung Jun phá tan tành. Ban chính cười hạnh phúc như một đứa trẻ bảo có vẻ hoàn toàn hồi phục rồi đấy. Thông tin được phát lên, số lượng linh hồn là 1 phần 5. Sung Jun nghĩ bụng, linh hồn của doppelgang giờ mình nhận được từ hang động sau khi hoàn thành thí luyện tài tầng 3, không biết sao so với những cọ quái vật mình từng chạm trán mật độ linh hồn của nó hoàn toàn khác biệt đúng lúc này thông báo lại được phát lên đặc tính chiêu hồn đã đạt được 100% độ thành thạo chiêu hồn ép hạng của đặc tính chiêu hồn đã tăng lên một hạng chiêu hồn e độ thành thạo là 0%, ảnh hưởng cơ bản có khả năng hấp thụ linh hồn của những sinh vật chết và tùy ý sử dụng ảnh hưởng bổ sung một có thể tạm thời tăng cường chỉ số mức độ tăng cường phục thuộc vào hạng và chất lượng của linh hồn sử dụng ảnh hưởng bổ sung hai có thể lưu trữ và sử dụng linh hồn. Số lượng linh hồn có thể cất giữ tăng lên theo hạng, ảnh hưởng bổ sung ba, khi hấp thụ linh hồn của sinh vật chết, có thể ngẫu nhiên nhận được bất kỳ một kỹ năng thức tỉnh của sinh vật. Trước những thông tin này Sung Jun ngơ ngác và tự hỏi, mình có thể hấp thụ kỹ năng của bọn chúng ưu. Ảnh hưởng bổ sung ba, khi hấp thụ linh hồn của vật chết, có thể ngẫu nhiên nhận được bất kỳ một kỹ năng thức tỉnh của sinh vật. Giống như cách Sung Jun nhân được phục hồi cấp tốc sau khi cận kề cái chết vậy, kỹ năng không dễ có chút nào. Điều này làm cho nam chính cực kỳ phấn kích, anh cười khoái chí và nói, mình chưa từng nghĩ mình sẽ sở hữu một loại đặc tính kỳ lạ như vật tất nhiên vẫn có rủi ro bên trong đặc tính dù sao thì cái này còn tùy vào may mắn của bản thân nữa hệ thống cũng báo rằng sung jun đã tiến vào cộng đồng mức độ khó cộng đồng tầng 4 điểm là 880 trên 1508 sung jun nói vì là lần ba rồi nên phòng chờ trở nên quen thuộc như nhà vậy bỗng anh bị một thứ gì đó thu hút sự chú ý thì ra di du bất ngờ về thông tin của thí luyện tiếp theo có cuộc trò chuyện hiện lên trên màn hình người tên kim sung jun nói có vẻ như thí luyện ở tầng 4 không chỉ là một cuộc thí luyện mà là thí luyện tích hợp người tên ô chun sức thì hỏi thí luyện tích hợp hả là gì thế có gì đặc biệt không kim sân jun trả lời có vẻ người chơi đều trải qua cùng một cuộc thí luyện ô chun sức liền bảo chỉ có mình tôi không hiểu hả thấy được những thông tin này sung jun liền nhận ra sẽ là một thí luyện tích hợp anh tự nói với bản thân có vẻ sắp phải hành động theo đội rồi người tên kim sung hun lại nói có lẽ thế này hơi quá rồi nhưng mà tôi nghĩ chủ đề thí luyện là cạnh trạng đấy một cuộc cạnh tranh giữa các thợ săn đơn giản là cố giết lẫn nhau nghe đến đây sung run như chết đứng không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy anh không tin rằng trong thí luyện này liệu mình sẽ phải giết người sao vẫn giống như những lần trước hệ thống hiện lên thông báo các thí luyện tầng 4 bắt đầu thời gian còn lại là một ngày điều kiện hoàn thành thí luyện cơ bản đánh bại vua gobin trong khoảng thời gian còn lại đội thách đấu chết hay vượt quá thời gian còn lại hình phạt thất bại huấn luyện chết sung Jun xuất hiện với áo choàng sát thủ và vũ khí quen thuộc của mình trước mắt anh lúc này là hai người chơi khác ba người họ đứng trong một vòng tròn với tâm là ngôi sao năm cánh có một nữ và một nam ba người mỗi người một phía đối diện trực tiếp với nhau. Di Du quan sát và anh cảm thấy như này hơi kỳ, trước giờ mình chỉ gặp mỗi quái vật. Bỗng người chơi nữ kia cất giọng nói, giờ chúng ta là một đội rồi, bắt đầu bằng việc giới thiệu nhé. Cô ấy giới thiệu trước, tôi là Ha Hazen, sở trường của tôi là hỗ trợ cả đội, tôi cũng là một thợ săn hạng E. Người còn lại nghe thấy thế thì nói, một thợ săn ư, hùng, dù sao thì có vẻ thợ săn trong đội chúng ta cũng không tệ lắm. Anh ta giới thiệu, tôi là Lee Sung Hun, tôi là thợ săn chuyên cận chiến, là một thợ săn hạng D sung jun quan sát người chơi sung hun kia anh tỏ ra thắc mắc sao anh ta lại cư xử như vậy nếu là hạng đe thì có lẽ anh ta không thường đâu sau đó sung jun cũng giới thiệu rất vui được làm quen tôi là han sung jun tôi cũng chuyên về cận chiến hơn nữa tôi cũng không phải thợ săn chỉ mong được trở thành thôi sung hun nghe nam chính nói vậy liền quay sang hỏi cái gì cậu muốn được thành thợ săn hả không ngờ anh ta lại lớn giọng cảnh cáo sung jun rằng hãy liệu hồn đừng vướng chân tôi sung jun sắc mặt tối sầm lại anh đáp trả lại tôi tin có thể làm tốt việc của bản thân Gã Sung Hun kia lại bảo, phải vậy rồi, tôi cảnh cáo trước, nếu tôi thấy cậu trở thành gánh nặng của cả đội, cậu phải phắn đi đấy. Trước những lời này Sung Jun tự an ủi mình, được rồi, mình đã quen rồi mà, mình đã quên mất. Đang chìm vào suy tư thì Sung Hun hắn ta gọi, này người mới, cứ đứng phía sau mà xử lý lũ tiếp diêu đi. Sung Jun nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy dù không thích người này, nhưng có thể thấy thực lực của anh ta khá như lời anh ta nói vậy. Kỹ năng là thứ quan trọng nhất trong tháp thí luyện. Cả ba sau đó cùng nhau cùng nhau tiến đến đứng trước cánh cổng của thí luyện tiếp theo. Hệ thống thông báo, chủ đề của thí luyện là cuộc thi ba đấu ba, hợp tác với đồng đội và hoàn thành trước các đội khác, cửa lâu đài sẽ được mở. Khi cánh cửa vừa mở ra hàng loạt những con quái vật đã nhảy bồ đến tấn công, Sung Hun đứng trước nhăn nhó mặt mày. Anh vừa chống trả vừa thốt lên, sao lũ Gobin có thể hành động có tổ chức như vậy? Anh ta còn quay của trách Sung Jun, tên người mới khốn kiếp, cậu làm gì vậy hả? Nhanh lên chiến đấu đi. Sung Hun tức lắm rồi đấy, ánh mắt liếc nhìn tên to mồm Sung Hun. Sau đó anh đáp trả, anh còn không để ý chuyện gì đang xảy ra nữa, không thể tin được mà. Còn Ly Ha Dơn thì nói, tôi sẽ hoàn thành thần chú sớm thôi, chờ chút đã. Thấy thế Sung Hun liền quát, cầm mồm, nhanh lên hỗ trợ tôi đi. Ngay lập tức, Ha Dơn liền bảo tôi đã sử dụng hết tất cả thần chú hỗ trợ của mình rồi. Bỗng nhiên Sung Hun đứng bên cạnh Ha Dơn và nói, thợ săn Ly Ha Dơn, có vẻ anh ta cần giúp đỡ, đợi tôi một chút. Ha Dơn lập tức cản lai, like. hả, khoan. Thế nhưng Sung Jun đã quyết định nhào đến. Ha Dơn lo lắng hét lên, nếu cậu rời vị trí thì ai sẽ trông chừng phía sau tôi đây? Khi Ha -dân vừa dứt lời thì cô ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đám Goblin kia đã bị giết chết hết trong vòng một nốt nhạc. Ha -dân kinh ngạc thốt lên không thể nào. Còn bên phía Sung Hun hắn ta vẫn đang phải gồng hết sức để ngăn cản lại lũ Goblin bám dai như đỉa. Đánh hết đợi này thì đợt sau lại đến hắn không có phút nào nghỉ tay. Không may cho anh ta nhân lúc Sung Hun không chú ý anh ta đã bị một con Goblin từ đằng sau tấn công. Nó nhanh tay cướp được vũ khí trên tay của Sung Hun. Sung Hun bị bất ngờ chố mắt lên nhìn. Tận dụng cơ hội Sung Hun đang không có vũ khí một con Goblin lao đến tấn công. Vào lúc nước sôi lửa bỏng như thế mà hắn ta vẫn thốt lên một câu, nếu đội của mình không có một tên gà mờ khốn kiếp thì. Chưa kịp nói hết câu thì Sung Jun đã lao tới giết chết con Bin kia cứu Sung Hun một bàn thua trông thấy. Sung Hun tưởng rằng mình đã mất mạng thật không ngờ rằng vào đúng lúc nguy cấp khi bản thân còn đang trách móc Sung Jun thì anh lại lao đến cứu lấy mạng mình. Ngay cả đám Bin kia nhìn thấy Sung Jun tung đòn còn phải dè chừng chỉ biết đứng đó gầm gừ. Giờ đây Sung Jun đứng trước mặt Sung Hun trong vị thế là một cứu nhân, Sung Hun thấy thế thì nói không thành tiếng, "Người, người mới." Sung Jun lạnh lùng bảo Ly Sung Hun, lùi lại đi. Sung Hun mặt đần thối khi nghe được câu nói đó. Tiếp theo Sung Jun nói thêm một câu khiến cho anh ta câm nín, anh đang cản đường tôi đấy. Nói rồi Sung Jun tiến lên chém chết đám Gobin còn lại trong vòng một nốt nhạc. Hệ thống liền thông báo, bạn đã nhận được thành tựu thợ săn Gobin. Người ban nãy ra vẻ coi thường Sung Jun giờ đây chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến cảnh nam chính một tay tiêu diệt toàn bộ đám Gobin kia. Sung Hun ngầu đét bước qua đám xác Gobin. Anh vừa đi vừa nghĩ, với những đặc tính thu được, làn khói đen tỏa ra từ lũ quái không thể quan sát được hành động của mình giờ thì việc chiến đấu với bọn này cũng đơn giản hơn rất nhiều cùng lúc đó hệ thống tiếp tục thông báo đến sung hun những linh hồn bạn đã hấp thụ được sử dụng hết để các chỉ số cho mình sức mạnh cộng thêm 3, nhanh nhẹn cộng thêm 4, thể lực cộng thêm 2, né tránh cộng thêm 7. bạn đã hấp thu được một kỹ năng chủng tộc gobin nghe thấy tin này sung hun tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nói qua một chút về kỹ năng cơ bản F của gobin tên kỹ năng mắt cú có khả năng nhìn rộng hơn vào ban đêm cùng cảm giác nhanh nhạy khi phát hiện mục tiêu trong tầm nhìn của bạn thành thạo không phần trăm, có vẻ như kỹ năng tầm nhìn vào ban đêm làm cho Sung Jun rất kinh ngạc. Anh ấy cảm thấy giác quan mắt của mình như bùng nổ. Nam chính nghĩ khả năng nhìn trong hầm ngục của mình đã được mở rộng rất nhiều rồi, còn cảm giác phát hiện ra đối tượng trong tầm nhìn nữa chứ. Sung Jun nở một nụ cười đầy thích thú nghĩ tự cảm thấy quá may mắn rồi. Sau khi đã hạ lũ goblin kia, ba người trong nhóm đứng tụ tập lại một chỗ. Đột nhiên tên Sung Hun kia hả họng cười rồi nói, lính mới cậu may mắn đấy, khi chỉ phải gặp mấy con goblin có cấp độ thấp thôi, nhưng may mắn cũng là một kiểu thực lực chúc mừng cậu đã hạ được chúng. Sung Hun và Ha nhìn dáng vẻ của anh ta chỉ biết hỏi chấm. Sung Jun sau đó kéo mũ lên đội và nói, Ồ, cảm ơn anh từ chỗ này tôi sẽ là người dẫn đường đi trước, có gì nguy hiểm thì tôi sẽ báo cho hai người. Hai người có ý kiến gì nữa không vậy? Sung Hun chừng mắt nhìn nam chính anh ta im lặng mất mấy giây. Rồi lên tiếng nói, ổn thôi, nhưng giờ tôi không dẫn đường thì tôi làm gì? Sung Hun liền bảo, việc của anh là đi sau canh chừng và bảo vệ cô Lee Ha -jean. Sung Jun cũng bảo Ha rằng giờ hãy đi giữa đội hình chú ý quan sát động tĩnh hai bên có gì báo cho tôi, Ha Jun rất vui vẻ nghe theo, vâng tôi biết rồi. Sau đó cô hào hứng bảo mọi người, giờ thì tiến lên thôi. Ba người họ tiếp tục tiến lên đánh bại hàng trăm tên Gobin phía trước, thông báo của Sung Jun liên tục vang lên, linh hồn của Gobin đã được bạn hấp thu. Độ thành thạo tăng lên 11%, độ thành thạo kỹ năng tăng lên 12%, thời gian còn lại là 14 giờ 37 phút. Giải quyết xong ba người nhóm Sung Jun cùng nhau di chuyển tiếp, Sung Jun đi đầu tiếp theo là Ha Jun và cuối cùng là Sung Hun. Ha Jun vừa đi vừa nói, có vẻ gì đó không được bình thường nhỉ, Nãy bọn Gobin xuất hiện nhiều giờ chả thấy con nào. Bất chợt Sung Jun cảm giác có điều gì đó bất ổn ở phía trước nên anh đã chạy một mạch đến chỗ đó, để lại hai người kia đứng ngơ ngác. Không ngờ khi hai người họ đuổi kịp thì đập vào mắt họ là cảnh tượng khó tin, bên dưới một bức tượng sắt, xác của hàng trăm con Gobin nằm ngổn ngang. Sung Hun mới đoán rằng hình như đã có một nhóm người qua đây trước rồi, bọn họ sao nhanh vậy nhỉ? Khi Sung Jun kiểm tra vết máu thì thấy rằng máu vẫn còn mới, anh chắc họ chưa đi được xa cần phải nhanh lên. Sung Hun lại nghĩ nếu tổ đội đó hạ con trùng ở đây trước mình, thì hình phạt cho sự thất bại sẽ bị thi hành ngay tức khắc. Hình phạt đó chỉ có một từ chết. Nghĩ rồi xung hôn dục hai người kia, nhanh lên thôi hai người. Đúng như ba người bọn họ dự đoán, ở một chỗ gần đó có một đám goblin đang đánh nhau với một nhóm người. Dường như họ cùng không tầm thường, thậm chí còn tách lẻ mỗi người chiến đấu với chục con goblin một lúc. Có một người đang nhảy lên vai goblin với vẻ mặt rất lạnh lùng cùng phong thái siêu tự tin. Anh ta còn tỏ vẻ coi thường và nói, bọn quái này phiền quá, nhanh tìm đến con trùng đi thôi chỉ với một cước anh ta đã khiến cả đám Gobin chết như gà dạ, thậm chí còn cắt đầu lấy mạng chúng rất dứt khoát. Mỗi khi tấn công là đôi mắt anh ta lại sáng rực lên như đèn pha, anh ta cho rằng đám Gobin quá yếu đuối. Và người này tên là Sion, đi dùng Sion còn có hai thanh niên khác một mặt tàn nhang và một đầu hình nấm. Hai người họ nhìn thấy Sion đánh lũ Gobin trong tích tắc tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ và không ngớt lời ngợi khen, anh Sion giỏi quá. Tên Sion hình như tự tin có chút thoái quá, anh ta chỉ hai đồng đội của mình là hai thằng phế, thậm chí còn chỉ thẳng mặt, nhất thằng di hô mày không làm được cái mẹ gì là sao di hô chính là tên mặt tàn nhang hắn ta chỉ biết ngậm ngùi ăn chửi và đáp lại ngoan ngoãn như cún con dạ nhờ anh cả si ơn không quan tâm bảo hai thanh niên kia thôi chửi hai thằng mày cũng thế thôi mở cửa đánh trùng đi hắn ta coi mình như chủ nhân xe bảo đồng đội như tay sai của mình si ơn hắn gắt gỏng bảo jin hô nhanh mở cửa ra đi di hô vội vàng tiến lại cổng như trong lòng sợ hãi vì không biết còn con quái nào không ngoài mặt thì dạ dạ vâng vâng nhưng khi quay mặt đi di hô lại cong miệng chửi rủa tên si ơn kia là thằng khốn hệ thống thông báo đến bọn họ cả đội hãy tiến vào cung điện đối diện với thủ lĩnh gobin thủ lĩnh gobin sẽ chưa xuất hiện nếu như có quá hai đội hình trong khu vực của nó các đội trong khu vực này cũng không thể thoát ra ngoài khi chưa hạ được thủ lĩnh gobin ngay lúc này một không gian đỏ bao phủ quanh khu vực quy định bên này si ơn ngước mắt lên tỏ vẻ khó hiểu hắn lẩm bẩm gì cơ hai đội á đột nhiên tên đầu nấm hốt hoảng bảo si anh ơi nhìn kìa khi nhóm của hắn ta cùng quay ra thì cũng là lúc bọn họ thấy cảnh tượng ba người nhóm sung jun hùng hồn tiến tới trong dáng vẻ tự tin của sung jun Sung Hun và Ha Jeon, tên Si ơn kia không muốn chấp nhận liền nói, hóa ra là có thêm bọn khốn kia nữa à. Còn nhóm Sung Hun ở bên kia thì ra vẻ cẩn trọng, Sung Hun bảo với hai người đồng đội, bọn chúng có vẻ khá mạnh, nhất là tên dẫn đầu, trước tiên để tôi lên trước. Anh không quên dặn dò hai người còn lại, cô Ha Jeon đứng sau dùng phép tăng nhanh nhẹn và hồi phục cho tôi, anh Lee Sung Hun cẩn thận bảo vệ cô ấy không cho chúng tiếp cận. Ha Jeon nhìn Sung Jun một hồi rồi nói, được vậy là tôi đã hiểu rồi. Sung Jun đánh giá khá cao đối thủ vì bọn chúng đã hạ gục Gobi nhanh vậy thì không thể coi thường được. Sung sun quyết định mình sẽ lên trước bảo hai người kia có gì chú ý hỗ trợ cho tôi. Chú ý duy trì năng lượng đó kẻo lúc cần lại không có. Ha Jun sử dụng năng lượng của mình nhưng cũng chú ý đến việc liền tiết chế lại năng lực bước chân của gió theo như lời của Sung Jun dặn dò để có thể hỗ trợ cho anh ấy bất cứ lúc nào. Khi Sung Jun tiến đến hệ thống liền thông báo, nhanh nhẹn tăng 2, hồi phục tăng 5, hiệu ứng hỗ trợ tồn tại trong 10 phút, dưới sự hỗ trợ từ đằng sau của Ha Jun Sung Hun tự tin tiến về phía trước. Mặc dù vậy trong tâm trí của Sung Hun anh vẫn dự đoán đây vẫn là trận chiến rất khó khăn nhóm của si ơn cũng vào thế chuẩn bị sẵn sàng tên dẫn đầu si ơn ra hiệu báo tên đó qua đây rồi chú ý nào ngay sau đó sung jun đột ngột tăng tốc và lao đến với sự quyết tâm cao độ vì anh đã hạ quyết tâm rằng trận chiến này mình bắt buộc phải thắng từng bước chạy của sung jun khiến mặt đất rung chuyển khói bốc lên mù mịt đôi mắt anh ánh lên hào quang của nhân vật chính đối diện với cảnh tượng khủng khiếp trước mắt tên si ơn toát cả mồ hôi nách ngay lập tức hắn ra lệnh Lee jin ho sử dụng khiến chắn của cậu ở mức tối đa ngay lập tức tên Ji hun muốn xón ra quần nhưng vẫn phải bấm chân nghe lệnh hắn ta liền cho mở khiên để đối phó với sung Jun. một lớp chắn hình dạng kim tự tháp được thiết lập bảo vệ ba tên trong nhóm sion tuy nhiên bọn chúng đã không lường trước được đối thủ của mình mạnh đến mức nào sung Jun cầm thanh kiếm của mình lao đến như một mũi lao sau đó anh vung một đường kiếm dứt khoát từ đỉnh của lớp chắn khiến cho nó hoàn toàn bị vỡ tan ba tên nhóm sion không những không bảo vệ được mình mà thậm chí còn bay như chim ngã ngửa cả đám về phía sau chưa dừng lại ở đó sung Jun chớp lấy cơ hội lao đến tẩn cho cả ba tên một trận bằng vài nhát chém đã có thể khiến đối thủ bay vô định trên không chắc có lẽ người sốc nhất lúc này là hai người đồng đội của sung jun họ thật sự bị sung jun dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác sức mạnh của anh là điều mà họ thực sự không nghĩ tới tên si ơn lấy lại tinh thần hắn vô cùng tức giận khi nhìn thấy sung jun giỏi hơn mình hắn ta lao đến vung kiếm loạn xạ chống trả quyết liệt sung jun vừa tấn công vừa quan sát kỹ thì thấy tên si ơn này có gì đó rất lạ anh nghĩ chắc chắn kỹ năng của mình điêu luyện hơn nhưng hắn ta có thể dùng các thế kỳ lạ để chặn các đòn tấn công của mình do vậy mà sung hun đã hạ tự nhủ rằng mình nên dùng nhiều sức mạnh hơn Sung Jun hạ quyết tâm sau đó anh lao đến tấn công Si ơn từ phía sau. Khi anh tung ra đòn đánh muốn kết thúc trận đấu thì không ngờ rằng tên Si ơn này lại có thể né được. Mặc dù đó là đòn mà nam chính vô cùng chắc chắn và nó rất bất ngờ đối với đối thủ, Sung Hun khựng lại một nhịp, đôi mắt anh biểu lộ rõ sự ngạc nhiên. Còn Si ơn thì ngoảnh đầu lại dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Sung Hun, không những thế hắn còn nghiến chặt hàm răng của mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống nam chính. Sung Jun lại tiếp tục quan sát thì anh phát hiện ra rằng, chính là do mắt của hắn, tên Si ơn hắn có thể nhìn thấu đường kiếm của Sung Jun ngay sau đó si ơn đáp xuống đất hai tay hai kiếm vào tư thế sẵn sàng hắn định đánh trả sung sun nhưng không may cho hắn là su dung cao tay hơn đã dùng tấm khiến che khuất tầm nhìn của hắn không thể quan sát được gì si ơn nổi khùng nổi điên chỉ biết chửi thầm chết tiệt chết tiệt sung jun đã nhân lúc si ơn không thể thấy gì anh chạy đà thật nhanh rồi tung hết sức bật nhảy và cuối cùng dùng thanh kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể của si ơn tên si ơn phẫn nộ chửi rủa sung jun là thằng khốn kiếp trong đau đớn và nhục nhã nhóm cản đường đã được dẹp hệ thống hiện lên chúc mừng sung jun. chúc mừng bạn đã hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt, phần thưởng bổ trợ sẽ được trao cho thí luyện tầng 4. Đứng trước xác chết của Sion, cả ba người nhóm Sung Jun đều lặng thinh. Lúc sau Hazen nhìn xuống tay của Sung Jun và cô thấy tay của Sung Jun đang run lên. Hazen lập tức hỏi, xin lỗi, cậu ổn chứ? Sung Jun ánh mắt thất thần trả lời, ừm, um, tôi ổn cả. Với giác quan của một cô gái Hazen cảm nhận được rằng, cậu ta hẳn phải sốc lắm sau khi giết một người, mình cứ nghĩ cậu ta cứng và lạnh lẽo lắm. Sau một hồi im lặng Sung Jun lấy lại tinh thần và nói, tôi định đi chiến đấu với con bot bây giờ, mọi người thấy ổn không? Cả hai người Sung Hun và Ha Jeon đều đáp, tôi ổn. Và thế là ba người họ nhanh chóng tìm đến được chỗ của con bot. Chưa gì đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của con đầu đàn và vẻ mặt sợ hãi của nó khi bị dần cho như tử. Đồng đội của Sung Jun còn chưa kịp cầm vũ khí lên thì anh đã hạ gục được con bot trong vòng một nốt nhạc. Con bot Gobin ngã quỵ xuống cũng là lúc hệ thống thông báo, bạn đã hoàn thành mục tiêu của thí luyện, vua Goblin. Sung Hun đứng đằng xa chứng kiến những gì vừa xảy ra mà không thể tin nổi vào mắt mình, trong đầu anh ta giờ chỉ nghĩ được đúng một bảy chữ, hắn ta là một con quái vật. Hệ thống chúc mừng Sung Jun cùng đồng đội đã hoàn thành tầng 4 của tòa tháp thí luyện, phần thưởng hoàn thành là tăng cường mọi chỉ số thêm 4. Bạn đã nhận được kỹ năng, gia tốc tức thì là phần thưởng bổ trợ, bạn sẽ được chuyển đến tiền sảnh. Vừa nghe thấy thông báo Sung Hun liền bảo, "Tôi, tôi sẽ đi trước, giờ chỉ còn Lai like Ha và Sung Hun." Sung Hun nói với Ha Jeon, "Ha -Zoon à, mong cô quay về bình an." Ha gật đầu cảm ơn rồi cô nhìn Sung Jun một hồi. Sau đó cô nói với giọng nhẹ nhàng khuyên Sung Jun, "Có lẽ tôi nói thế này là hơi quá giới hạn, nhưng anh chỉ cần làm những gì cần làm thôi. Đó là thứ một ai đó bắt buộc phải làm, nếu anh Sung Jun không làm được thì tôi phải làm điều đó. Những lời của Ha Dơn làm cho Sung Jun bị bất ngờ. Anh liền nở một nụ cười rồi đáp, tôi mừng vì cô nghĩ vậy đấy. Bỗng Ha Dơn gõ nhẹ lên hệ thống, thì ra cô đã gửi một yêu cầu kết bạn đến cho Sung Jun. Lần đầu được một cô gái làm vậy nên Sung Jun cảm thấy có chút bối rối. Trước khi đi Ha Dơn không quên nói, nhờ anh mà chúng ta đã hoàn thành thí luyện tầng 4, nhưng hơi khó chịu một chút là tôi không có một phần thưởng nào. Sau khi trở về trái đất, Hãy tìm ly Ha Dơn của hội bạc nhé. Ha Dơn mặt đỏ ửng lên đầy thẹn thùng. Sung Jun nhìn Ha Dơn với ánh mắt chiều mến nhưng không nói gì thêm. Cuối cùng hai người họ chào tạm biệt nhau. Trở lại với thực tế, Sung Jun nói tự nói với bản thân. Giờ mình lại một mình rồi, phải quyết định thôi. Nhìn ba xác người nằm dưới đất, Sung Jun nghĩ nếu mình có định hấp thụ một linh hồn con người hay không. Lần đầu tiên anh rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan như vậy. Sung Jun nhớ lại khi mình lần đầu phát hiện ra khả năng, mình đã luôn chần chừ vì biết một khi làm chuyện này nghĩa là đã vượt qua ranh giới không thể nào cứu vãn nổi mình đã quyết định rồi mình phải trở nên mạnh hơn nhưng không phải bằng việc giết người tuy nhiên nếu tình thế bắt buộc thì mình vẫn sẽ làm giấc mộng trở thành một thợ săn đã khơi dậy những ham muốn sâu thẳm bên trong mình tháp thí luyện đã cho mình một cơ hội và mình sẽ giữ thật chắc cơ hội đó mình muốn tiếp tục tiến lên tòa tháp thí luyện này và thế là sung jun đã hấp thụ linh hồn của con người để thực hiện mơ ước của bản thân ngay sau đó sung jun cũng tiên đến tiền sảnh tầng 5, hệ thống lúc này đã được mở rộng Tổng hợp thí luyện là một hệ thống sẽ chấm điểm danh của tất cả người thách đấu đã được thành lập. Sung Jun tỏ ra tò mò khi nghe thấy thông tin về hạng của người thách đấu. Màn hình cũng hiện thị lên một ô trống và yêu cầu anh hãy nhập một biệt danh. Sung Jun xoa cảm suy nghĩ một hồi. Cuối cùng Sung Jun cũng nghĩ ra một cái tên. Anh nghĩ là cái này chắc được rồi nhập nó lên. Hệ thống thông báo biệt danh của bọn đã được chuyển từ Han Sung Hun sang Thợ Săn. Lúc này bảng xếp hạng của thí luyện tầng 4 cũng hiện ra. Đứng đầu là Kim Sung Hun, đứng thứ hai là Lee Chung Hun, thứ ba là What Ian Aliatren thứ tư là Hesun A, thứ năm là Artisan of the Bergen và thứ sáu là Overpow của Sword. Thấy thế Sung Jun tỏ ra thích thú thoát lên, "Ồ, cái này nhạy thật đó, mình cũng được xếp hạng à?" Sung Hun ấn ấn gì đó trên màn hình, sau đó thông tin hiện ra trước mắt khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Thứ 16 thợ săn A trừ, thời gian là 11 tiếng 14 phút 51 giây, tiến trình SS cộng, kết quả B cộng, tổng cộng lại là A trừ. Nhìn vào bảng kết quả Sung Jun ồ lên một tiếng rồi nói, hạng mình cao hơn mình đoán nhiều. Thông báo cũng cung cấp thêm thông tin, những người thách đấu trong top 50 sẽ được gọi là những người tiên phong. Những người được gọi là người tiên phong sẽ nhận được lợi ích ở tầng 8, nếu giữ vững vị trí một người tiên phong cho đến tầng 8, bạn sẽ nhận được một đặc cách gọi là hào quang. Sung Jun lập tức tò mò về một hào quang và tự hỏi kỹ năng là gì. Sau đó anh lại gạt sang một bên bảo, "Hừm, mình sẽ biết có chuyện gì khi tới đó thôi." Hệ thống yêu cầu Sung Jun lựa chọn linh hồn mà anh muốn hấp thụ. Hiện tại số lượng linh hồn sở hữu là 4 trên 15, người chơi Lee Seon, người chơi Lee Chin Ho, người chơi Im Sang Jun, vua Gobin sử dụng những linh hồn được lưu trữ, chỉ số của Sung Jun sẽ được tăng cường mãi mãi. Sau khi hấp thụ hết linh hồn Sung Hun cảm thấy giờ thì mình thực sự cảm thấy đã vượt qua giới hạn của một con người rồi. Sung Hun cũng tiện mua thêm bạn đã mua một viên đá quy hồi ép cộng. Về đá quy hồi ép cộng sẽ giúp người sở hữu có thể trở về vị trí ban đầu trong vòng 3 ngày. Sung Jun nói, để xem mình có thể mang trang bị theo cùng không nào. Sau đó hệ thống thông báo rằng Sung Jun đã sử dụng viên đá quy hồi, Su Dung sẽ quay trở lại trái đất. Và mong muốn của Sung Jun cũng chính là muốn quay trở lại trái đất. Han Sung Jun quay người lại nói một cách đầy cứng rắn, để xem mình có thể mang trang bị theo cùng không nào, trên tay anh cầm viên đá hồi quy, dùng lực có chút mạnh. Hệ thống thông báo, bạn đã sử dụng viên đá hồi quy, bạn sẽ được quay trở lại trái đất, anh cũng thầm tính toán trong lòng, mình sẽ trở lại trái đất. Điều ước của người thách đấu Han Sung Jun đã được chấp thuận. Anh liền rơi vào trạng thái thả trôi tự do, chiếc áo cánh dế của anh cũng bay lộn tứ tung trên không trung. Chỉ trong tích tắc, anh đã bị hút vào một hố đen trong vũ trụ. Hệ thống lại báo, bạn đã hấp thụ đá hồi quy và đang được trở về. Han Sung Jun hốt hoảng, quanh người anh biến thành những luồng đen đúa như yêu quái trông rất kỳ dị, còn anh thì hét lên một cách đầy hoảng hốt, "What? Bầu trời đầy sao lại hiện ra, yên ắng đến lạ thường. Người thách đấu Han Sung Jun đã trở về nơi ở, trong ba ngày, bạn sẽ trở lại tháp thí luyện." Khung cảnh lại được chuyển đến phòng của Han Sung Jun, đó là một căn phòng với thiết kế đơn giản màu trắng trông vô cùng sạch sẽ. Ánh sáng chiếu xuyên qua lớp rèm cửa, gió thổi nhẹ nhẹ bay khiến cho căn phòng trở nên thơ hơn bao giờ hết. Han Sung Jun nằm dài bất động trên giường, hai con mắt anh mở lớn một cách vô hồn. Được một lúc, anh ngồi dậy nhìn sang bên cạnh. Anh nhìn vào tờ giấy nhớ dán ở góc học tập, trên đó ghi 7 điều lệ anh cần tuân theo khi bước vào Jun Zeon. Anh nghĩ, mình thật sự đã trở lại. Anh lại nằm ịch xuống giường một cách đầy sảng khoái, trước tiên ngủ cái đã, so với cái giường ở phòng chờ thì đây mới đúng là thiên đường. Nhưng rồi một mùi hương bốc lên khiến anh phải phồng hai mũi trong sự chán nản. Ồm, ừ, đó là mùi hôi bốc ra từ chính cơ thể của anh. Han Sung Jun ngồi bật dậy, cái mùi hiếp dâm khứ giác quá, cần phải đi tắm trước đã anh chợt giật mình mở to mắt khi nhìn thấy một thanh kiếm cùng một chiếc khiên tinh xảo dưới nền nhà han sung run cầm kiếm cùng khiên lên mình chỉ làm chơi thôi cơ mà không nghĩ vật phẩm từ tháp thử thách mang về trái đất được thật này như vậy cũng đồng nghĩa các người thách đấu khác cũng có thể làm được anh đưa ra quyết định phải hành động nhanh thôi khi càng có nhiều người trở lại trái đất đồng nghĩa vật phẩm càng trở nên phong phú và túi tiền những kẻ săn vật phẩm cũng dày hơn mình phải bán mấy cái này càng sớm càng tốt nhưng vấn đề duy nhất là chỉ có những người đạt được chứng nhận thợ săn mới có thể bán được vật phẩm thông thường mình sẽ phải đăng ký thi lấy chứng nhận thợ săn và bắt đầu làm bài thi trong lần trở về trái đất tiếp theo. Han Sung Jun đưa tay lấy chiếc điện thoại cảm ứng màu hồng của mình ở trên bàn. Những nội dung hiển thị trên màn hình điện thoại khiến anh phải thốt lên một câu, sẽ bận rộn lắm đây. Ở một bên khác, những anh chàng lực lưỡng đang dùng những nắm đấm để vung mạnh mẽ về mặt nhau. Một người đàn ông đứng ở căn phòng cửa kính cách đó không xa quan sát bọn họ. Bỗng điện thoại của anh ta rung lên thông báo cuộc gọi. Alo, sở trưởng trung tâm huấn luyện thợ săn Bạch Liên, Hoang Man Ho đang nghe máy đây ạ. Nam chính cũng đáp lại, là Han Sung Jun đây ngài vẫn nhớ tôi chứ Sở trưởng Hoàng Hoàng Man hô Ho nghiêng đầu đáp lại một cách đầy cáo kỉnh tất nhiên là tôi nhớ cậu nếu cậu muốn hoàn lại phí thành viên thì cứ làm online không cần phải gọi trực tiếp Nam chính đáp lại không cần hoàn lại gì hết Sở trưởng Hoàng bất ngờ cậu nghiêm túc chứ cứ suy nghĩ cho kỹ rồi hãng quyết định tôi nghĩ kỹ rồi Han Sung Jun nói tiếp tuy nhiên tôi cần ngài giúp một chuyện Hoàng Man hô Ho cười ha lên một tiếng nếu cậu muốn tăng thời gian được sử dụng trung tâm thì ta không chấp thuận yêu cầu của cậu được Han Sung Jun nói giúp tôi đặt bài kiểm tra thợ săn câu nói này khiến cho sở trưởng hoang cũng giật mình đến cạn lời cậu quên kết quả kiểm tra tổng quát năng lực của cậu thế nào rồi à cậu nằm ở cấp f cấp thấp nhất thuộc bảng chấm điểm đấy tôi biết sở trưởng hoang lại tiếp tục nói cậu cũng không có bất kỳ đặc tính hay kỹ năng nào nên cho dù cậu có hỏi thì han sung jun không để anh ta nói hết cậu đã hỏi lại vậy có nghĩa là nếu tôi trả phí thành viên thì ngài vẫn không thể giúp nếu như cậu đưa tiền thì ta không việc gì phải từ chối cả han sung jun nghiêm mặt được vậy đi vậy thì giúp tôi đặt bài kiểm tra thợ săn hôm nay trong nhà tắm nam chính đã rũ bỏ đi chiếc áo bẩn đến ngả màu của mình tắm rửa thơm tho sạch sẽ sau đó anh lau đầu thở phù một tiếng anh khẽ quay qua nhìn mình trong gương đó là một thân thể cường tráng với cơ bắp cuồn cuộn han sung run giật mình có thể mình có thay đổi khá khá do những gì bản thân đã trải qua này rồi anh khoác áo chuẩn bị đi ra ngoài nhưng bây giờ không phải lúc tự luyến bài kiểm tra thợ săn lên lịch rồi phải đi nhanh mới được khi anh đi ra đến cửa nhà thì chị hàng xóm cũng vừa lúc về đến cô nàng đang loay hoay mở cửa anh chợt nghĩ cuộc sống bình thường mình quên mất từ lâu, khiến chỉ cần nhìn thấy hàng xóm thôi cũng đủ khiến mình thấy bình yên. Han Sung Jun cúi đầu chào cô gái kia, chào chị. Cô nàng kia cũng nhao mắt đánh giá cậu, có vẻ hàng xóm của mình là một anh chàng lớn tuổi hơn đang cố gắng trở thành một thợ săn. Cô mở miệng chào cậu. Anh chàng vừa đi qua vừa ngoái lại nhìn cô gái kia, gặp chị sau. Cô nàng kia cũng ngoái lại nhìn cậu, nhưng lúc nào cậu ta cũng cao lớn thế này à? Han Sung Jun đi xuống khỏi tòa nhà, anh đi đến bên vệ đường để bắt xe nhưng đứng vẫy một lúc mà không có một chiếc taxi nào dừng lại, cậu ca thán một câu, hôm nay khó bắt taxi rồi. Cậu nhìn sang bên cạnh, trong đầu lóe ra một suy nghĩ. Sau đó Han Sung Jun đã chạy như bay trên nóc những tòa nhà cao chọc trời. Trong gió thổi, cậu cảm thán, ha ha, chạy bộ tới đó cũng hay đấy chứ, chớp mắt là tới nơi. Tại hiệp hội thợ săn, nơi một tòa nhà cao chọc trời với những ô cửa kính san sát nhau. Han Sung Jun đi đến một cách hiên ngang, trước mặt anh là hai người đàn ông mặc vest đen trông có phần nguy hiểm. Anh đứng mặt đối mặt với Hoàng Man Hồ. Cậu lên tiếng, lâu rồi không gặp sở trưởng hoang sở trưởng cũng cười nhàn nhạt, nhạt đáp lại cậu ha ha làm gì lâu đến thế nam chính lại lạnh giọng nói gần đây tôi phải làm giải quyết vài việc cá nhân nên thời gian với tôi cứ như là mấy năm rồi ấy hoang man hô nghi hoặc hỏi việc cá nhân han sung jun đáp cho có lệ kiểu kiểu vậy một anh chàng khác cũng mặc vách đen thân hình anh ta cao lớn gầy gò anh ta đi đến cất tiếng xin chào tôi là thanh tra kim in hu chịu trách nhiệm chấm bài kiểm tra thợ săn như cậu cũng đã rõ với bài kiểm tra thợ săn này han sung jun cậu được miễn bài lý thuyết và bài phỏng vấn dưới sự giám sát của sở trưởng hoang có thắc mắc gì về thủ tục của bài kiểm tra không han sung jun đáp lại không có tôi hiểu hết rồi kim in hu đưa tay chỉ đường tốt lắm vậy thì bắt đầu bài kiểm tra vui lòng theo tôi han sung hun lúc này đã chuyển sang trạng thái chiến đấu tay cầm kiếm hoang man hô Ho lại nói thanh tra kim như tôi đã nói cứ cho đề càng khó càng tốt kim in hu đáp lại ngài không cần lo tôi đã chuẩn bị những đối thủ khó nhằn nhất đối với một người dùng kiếm hai người bọn họ cùng ra phía khán đài quan sát bài kiểm tra thợ săn cậu có thể chọn độ khó trên thang đo từ cấp 1 đến 10, han sung hun chợt nhớ lại trong quá khứ bài kiểm tra trước mình đã chọn độ khó cấp 1. và mình thua một con goblin. bin khi ấy tay anh chỉ biết run lên từng cơn mà không thể làm gì được vì mình chỉ là một tên yếu đuối lần này có lẽ anh đã có suy nghĩ khác đi anh mở miệng tôi chọn hoang man hô Ho lúc này trên thêm một lời tất nhiên là chọn cấp một rồi nhưng han sung jun đã lên tiếng đưa ra quyết định trái ngược hoàn toàn tôi chọn cấp 10 điều này khiến cho sở trưởng hoang giật mình hoảng hốt la lớn cái gì nam chính lúc này cũng ngước mắt lên nhìn anh ta một cách đầy nham hiểm sở trưởng hoang chỉ biết chửi thề tên điên này bài kiểm tra bắt đầu đánh bại con phượng hoàng con phượng hoàng lửa này vừa xuất hiện thì đã hét lên những tiếng hét vô cùng trói tai tốc độ di chuyển của bạn đã giảm 25% do hiệu ứng tiếng thét săn mồi thanh kiếm của han sung jun đang dần nứt vỡ sở trưởng hoang thì nhìn mọi sự xảy ra anh ta cười một cách nham hiểm đến không ngờ không đời nào nó qua được bài kiểm tra nhưng để phòng hờ mình cứ phá vũ khí của nó đây là hiện thực cho mấy đứa không biết điều và hay ra vẻ nam chính lúc này đang một mình đứng trước con phượng hoàng lửa to đến giật mình những lần vung cách của nó tỏa ra những luồng lửa sáng chói cả một vùng nó cũng chúi đầu xuống gần han sung jun để có thể tấn công anh đôi mắt xanh biếc của anh như có một làn khói xanh tỏa ra nguy hiểm đến không ngờ lúc này sở trưởng hoang nhớ về quá khứ huy hoàng của bản thân lúc mà anh biết danh sách thí sinh thành công vượt qua chứng nhận thợ săn anh đã vui mừng đến như thế nào khi ấy mọi người đồng loạt hò reo nhảy nhót wow mình đỗ rồi thời khắc ấy tôi nghĩ rằng mình đã là người giỏi nhất. Tuy nhiên theo thời gian, khoảng cách đồng trang lứa ngày càng lớn dần, cuối cùng tôi đã từ bỏ vì không thể đuổi kịp họ. Trong thế giới của những thợ săn, thiên phú là tất cả, tôi đã phải chấp nhận sự thật và ngừng phấn đấu. Con người thường gục ngã trước những bức tường không thể phá vỡ. Không phải chỉ mình tôi, ai cũng thế thôi, Hoang Minh Hô Ho vừa nhìn lên bầu trời vừa ngẫm nghĩ. Vậy nên Han Sung Jun, cậu cũng nên từ bỏ đi, lúc này Han Sung Jun vẫn đang rất nỗ lực chiến đấu cùng con Phượng Hoàng. Con Phượng Hoàng tung chân đạp một trưởng, thanh kiếm của anh liền bị gãy làm đôi, điều này khiến cho anh vô cùng bất ngờ anh thầm nghĩ trong lòng trong lúc bị văng đi dù món vũ khí này hạng thấp cỡ nào thì cũng không nên dễ gãy vậy chứ không đời nào lúc này hoang Minh hô Ho đang đứng ở bên ban công cao nhìn xuống hắn ta nở một nụ cười gian ác đến rợn người mày sẽ làm gì với thanh gươm vỡ đó đây con phượng hoàng lửa lấy sức khè ra một dòng lửa lớn về phía han sung jun anh thầm nghĩ chà thuận lợi hơn mình nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để thử kỹ năng học được ở thí luyện tầng 4. anh cúi người xuống sử dụng gia tốc tức thì trong đầy sự ngạo nghễ sau đó han sung jun đã bay vút lên trên không trung như một chiếc tên lửa anh tiếp mặt trần nhà và khiến cho nó vỡ vụn con phượng hoàng lửa thấy anh tránh được thì vô cùng tức giận nam chính cười nham hiểm thầm đánh giá ô tốc độ được gia tăng khá nhiều so với khi dùng áo choàng sát thủ nhỉ con phượng hoàng lửa tức giận đến độ hai mắt đỏ ngầu nó há miệng phun ra một viên ngọc lớn viên ngọc dường như thu hút hết hỏa khí xung quanh han sung jun thì bừng bừng bay về phía này anh cầm thanh kiếm đã gãy đôi kia mạnh mẽ đâm vào đầu của con phượng hoàng lửa con phượng hoàng lửa bị thương đến phun máu tung tóe sau đó Han Sung Jun nhảy xuống tiếp đất một cách không mấy nhẹ nhàng, anh nói, như mình nghĩ, thanh gương đó quá ngắn. Ngay sau đó anh đã lẹ tay nhấc một viên gạch dưới sàn nhà lên. Anh nghiêng người về phía sau lấy sức sau đó đáp mạnh về phía kẻ địch. Sức mạnh của viên gạch mạnh đến mức xẻ đôi đầu của con Phượng Hoàng gia, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Viên gạch của Nam Chính vẫn không hề giảm tốc độ mà phi đến trần nhà nơi mà Sở Trưởng Hoang Man Ho cùng Kim In Hu đang đứng, điều này khiến cho hai tên kia giật mình hoảng hốt. Hoang Man Ho nhìn lên với gương mặt xám đen, cái quái gì vậy? khi mà con phượng hoàng lửa ngã xuống mặt đất tiếng thông báo cũng vang lên chúc mừng bạn đã vượt qua bài kiểm tra han sung jun đứng dưới đất vẫy vẫy tay nói với hoang man hô Ho, này ngài ổn chứ tôi không ngờ là nó lại bay lên tận đấy ha ha gương mặt nam chính lúc này vừa có sự nham hiểm xen lẫn với đắc ý sau đó một cô gái với gương mặt xinh đẹp đã đưa cho anh thẻ thợ săn hạng c loại chiến đấu kín cô nàng lịch sự đưa bằng hai tay chúc mừng cậu đã trở thành thợ săn cậu đã được ghi danh vào hiệp hội thợ săn từ giờ cậu sẽ là thợ săn chính thức han sung jun cũng chầm chậm đưa tay nhận lấy cậu lại hỏi cô nàng kia tôi có thể tiến vào hầm ngục và bán vật phẩm rồi phải không đúng thế tại văn phòng sở trưởng hoang tức giận đập mạnh xuống bàn anh ta nói với kim in hu thanh tra hãy giải thích về chuyện vừa rồi tôi đã nói hãy đánh trực cậu ta trong 10 giây chứ không phải để cậu ta đậu hài hước thật kim in hu thở dài nói một câu vì chúng tôi đã cố hết sức như ngài yêu cầu với năng lực của sung jun độ khó đã điều chỉnh để cậu ta không thể đậu hoang minh hô nói vậy hạ thấp hạng hơn thì sao đó là chuyện không thể việc hạ gục con quái trong bài kiểm tra tối thiểu dành cho hạng D chỉ trong vòng 10 giây. Nếu chỉ cho cậu ấy hạng D, chắc chắn tôi sẽ nhận được chất vấn từ hiệp hội. Hoang Man Hô Ho vẫn tiếp tục nói, cậu phải cố, nhưng anh ta đang nói dở thì Nam Chính bước vào phòng cùng với một câu nói, tôi lấy được chứng nhận rồi. Kim In Hu liền nói, chúc mừng cậu, Han Sung Jun. Anh liền bước đến gần Hoang Man Hô Ho và hỏi thăm, nhìn ngài có vẻ không khỏe, có chuyện gì sao? Sở trưởng Hoang máy móc nói, ha ha, chúc mừng cậu, à không, phải gọi là thợ săn Han Sung Jun mới đúng. Nam Chính lại nhắc, à nói mới nhớ hạng của sở trưởng hoang man hô Ho trước khi nghỉ hưu là hạng c phải không ý cậu là gì han sung jun lắc đầu mỉa mai cha tôi nhớ ngài từng gọi tôi là kẻ bất tài hoang man hô Ho nghe ra lời mỉa mai trong câu nói của anh thì bùng lửa giận nhưng nam chính vẫn không dừng lại mà nói tiếp thật lòng nhé tôi nghĩ kẻ bất tài mới là ngài đấy điều này khiến cho ông sở trưởng độc tài này nghe vậy tức giận lao nhanh đến định tấn công han sung jun thằng danh con kim in hu đành phải vội vàng đứng dậy khuyên can anh ta bình tĩnh nào nam chính không hề tỏ ra sợ sệt một chút nào anh đứng dương dương tự đắc như mình nghĩ ông ta dễ bị kích động thật sau đó khi cú đấm của hoang man hô Ho được tung đến anh cũng nhanh nhẹn nghiêng người sang một bên để né chiêu sau đó anh hạ thấp người cúi xuống đấm mạnh một cú thật mạnh vào anh ta khiến cho anh ta đau đớn không thôi anh lên tiếng đây chỉ là tự vệ thôi sau đó anh vung thêm một cái bạt tai khiến cho ông ta ngã nhào về phía sau đây mới là trả thù này khi bị ngã ra sau cú tát sở trưởng hoang chỉ còn biết nhầm trong lòng đây mà là sức mạnh của một kẻ hạng ư. ở dưới chân tòa nhà han sung jun cùng người của hiệp hội thợ săn đã có cơ hội gặp mặt lần nữa Nam chính sau khi nghe lời ngỏ của hiệp hội thợ săn thì nghi hoặc hỏi lại. Anh muốn tôi trở thành thợ săn độc quyền của hiệp hội, đúng thế. Mức lương cơ bản là một triệu won. Chúng ta có thể thương lượng nếu cậu muốn nhiều hơn, cậu sẽ không bị thiệt đâu. Han Sung Jun nhìn số tiền được ghi trên thư ngỏ thì nói, một triệu won cũng nhiều đấy. Kim In Hu lại nói, bởi vì chúng tôi thấy được tiềm năng lớn từ cậu. Anh nhàn nhạt, nhạt nói vài câu, ngài thanh tra, các anh đã thao túng độ khó bài kiểm tra đúng chứ? Câu nói này khiến cho Kim In Hu phải giật mình hoảng hốt. Han Sung Jun lại quay lại nói. Tôi không có vấn đề với chuyện lương thưởng, nhưng tôi sẽ không ký hợp đồng với những người không đáng tin cậy." Nói rồi anh vứt tờ danh thiếp của Kim In Hu xuống đất và quay người rời đi thật nhanh. Hai ngày sau, báo đài lại đưa tin, gần đây đã dấy lên lời đồn về hiện tượng các thợ săn được triệu hồi về tháp thí luyện. Nam chính đứng nghe tin có đôi phần hài lòng, giờ thì tất cả mọi người đã biết đến tháp thí luyện. Mình bán được mấy vật phẩm với giá khá hời và tận dụng tốt ba ngày vừa rồi. Ha ha. Anh đăm chiêu nhìn vào điện thoại, đã đến lúc. Trên màn hình hiện lên dòng chữ: "Bạn sẽ sớm trở lại tháp thí luyện." anh liền cảm thán bằng một chữ tuyệt thời gian đã hết bạn đang được truyền tống trở lại tháp thí luyện anh vô cùng phấn khởi ôm theo hòng kho báu của mình mà bay xuống thi chuyển không gian mình cuối cùng cũng cảm nhận được niềm hân hoan khi dần trở nên mạnh mẽ anh nhàn nhạt, nhạt nói sắp tới sẽ bận lắm đây sau đó han sung jun xuất hiện ở một nơi xa lạ anh ngồi nhổm dậy trên giường vậy là đã quay lại tháp thử thách rồi vật phẩm của mình ở đây có nghĩa là có thể tự do mang vật phẩm qua lại giữa trái đất và tòa tháp cất vật phẩm vào hòm đồ cá nhân cho gọn đã cậu nhảy phát khỏi giường sau đó đứng lên một cách đầy điệu nghệ đã xong tầng thứ tư chuẩn bị tiến vào tầng thứ năm thôi bạn đã đạt được thành tựu lần đầu tiên trở về bạn đã đạt được kỹ năng mắt thật sự gương mặt của han sung run ngẩn ra đôi mắt anh lóe lên những tia màu tím mắt sư thần a thông thạo không dùng để nhìn rõ bản chất những mục tiêu mà bạn quan sát thấy cũng có thể phân biệt đúng sai trong lời nói của đối phương anh nghi hoặc đưa tay ra trước màn hình hiển thị vừa biết được thông tin của vật phẩm khi nhìn thấy còn phân biệt được cả đúng sai trong lời nói nữa à đúng là kỹ năng tuyệt vời mà ngay khi trở lại đã đạt được một kỹ năng cao cấp rồi. Màn hình lại hiện lên, bạn đã mua một thanh lôi kiếm C bị trừ 5.500 điểm, đã mua một khiên sắt D cộng bị trừ 3.800 điểm. Anh Khụy gối nhận những báu vật mình mới mua. Thanh gươm này có vẻ đắt nhưng nó chỉ cần dùng một tay, lên tốc độ chém sẽ nhanh hơn lại có hiệu ứng kèm theo. Khi tấn công mục tiêu có 10% tỷ lệ gây ra thêm hiệu ứng lôi điện. Cứ vật phẩm có thêm hiệu ứng phụ là ngon rồi. Tiếp thôi, bạn có chấp nhận thử thách tầng 5 hay không? Han Sung Jun -su nhanh nhẹn nhẹ nhảy về phía vầng sáng phía trước. Được rồi, tiến vào thôi nào. Màn hình thông báo, bạn đã tiến vào tầng 5, độ khó tầng 5, khó, nhiệm vụ tầng 5 này là săn mục tiêu được chỉ định, giới hạn một ngày, điều kiện vượt qua thử thách tầng 5. Tiêu diệt thủ lĩnh người sói trong thung lũng sói, thất bại, người chơi chết, phần thưởng kinh nghiệm và vật phẩm rơi ra từ con trùng, nhiệm vụ thất bại hết giờ. Nam chính lúc này đã di chuyển đến ngọn núi đá lớn trước mặt, anh mở miệng nói bằng giọng lạnh lùng. Chinh phục người sói à? Lúc này từ sườn núi xuất hiện rất nhiều những con sói lớn với những đôi mắt đỏ ngầu đói khát. Tất cả bọn chúng đều trầu trực lao vào Han Sung Jun ngay lập tức nam chính dùng tốc độ bộc phá của mình chạy nhanh đến dùng kiếm chém tất thảy những con sói đói đang lăm le ăn thịt khiến chúng chỉ biết gầm gừ mà không thể tiếp cận anh một con tấn công từ phía sau anh cũng nhanh chân đá nó một cái văng xa 5 mét han sung du nhận xét với giọng điệu khinh bỉ mấy con sói này hơi yếu con sói nhỏ bị anh đạp bay vừa nãy tiếp đất tại chân của một con sói to lớn hơn rất nhiều nhưng lúc này nam chính mới nhận ra kẻ mà anh sắp phải đụng độ mới thật sự nguy hiểm đó là những con sói đầu đàn to lớn hung dữ hơn rất nhiều nó há miệng lớn gầm lên những âm thanh vang vọng sau đó khi nó khép miệng, con sói nhỏ khi nãy bị anh đá bay đã bị cắn đến thảm hại. Han Sung Jun đứng trước không chỉ một mà là bốn con sói khổng lồ, có vẻ tình huống này cũng khó cho anh. Anh nheo mắt nguy hiểm, có vẻ mục tiêu cần phải tiêu diệt xuất hiện rồi đây. Chúng thực sự đã lao đến bằng một tốc độ không tưởng. Han Sung Jun nhanh nhẹn nhảy lên cao sau đó đu người lao về phía ấy, nãy chỉ khởi động giờ mới là thật đây. Thử thách tầng năm này coi như là có chút thú vị. Tốc độ tấn công của nam chính cũng được xem là nhanh đến đáng kinh ngạc, chỉ bằng vài đường quẹt kiếm, những con sói kia đã bị đánh đến thương vong. Màn hình thông báo, kỹ năng sử dụng kiếm E đạt đến thành thạo 100%, kỹ năng sử dụng kiếm tăng lên E cộng. Kỹ năng phục hồi tăng lên D, sau đó Han Sung Jun tiếp đất một cách hài lòng, ổn đấy. Kỹ năng dùng kiếm khi có được ở tầng 3 đã gần đạt đến mức tối đa rồi, đúng là tầng thấp nên kỹ năng chưa tốt, phải kiếm thêm kỹ năng khác thôi, không phí kinh nghiệm nhận được. Những con sói khổng lồ lại tiếp tục lao đến tấn công anh. Han Sung Jun đưa kiếm ra trước người, miệng khiêu khích, vào hết đây lũ cún, để ta luyện cấp nào. Sau một màn đánh nhau đổ máu nảy lửa, những con sói đều bị hạ gục, Khung cảnh còn lại vô cùng tang thương. Anh thầm đánh giá, vài trận chiến vừa qua, hiệu ứng lôi điện không có kích hoạt được mấy, có vẻ 10% là hơi ít. Bạn đã hấp thụ linh hồn cuồng sói, độ thành thạo kỹ năng tăng lên 16%. Han Sung Jun đứng nhìn màn hình một cách ngẩn người, kinh nghiệm thì không nhiều nhưng kỹ năng chiêu hồn thuật tăng được chút rồi. Để coi thử thách tầng 5 sau khi hấp thu nhiều hồn sói thì độ thành thạo tăng lên bao nhiêu. Có vẻ đã đến khu vực trung tâm của Thung Lũng rồi. Nam Chính có đôi phần nghi hoặc về cảnh tượng tan hoang của nơi này, lạ thật, sao có nhiều xác bọn sói như vậy? Anh nâng một con sói lên đánh giá, nhìn vết chém trẻ đôi như này là một người khác đã đến đây trước rồi. Anh nhìn sang bên cạnh, trên vách đá cũng có nữa. Anh dùng ngay chiêu mình mới nhận được, mắt sự thật ngay lập tức con ngươi chuyển sang màu tím. chưa thức giúp anh nhìn ra được vết chém quang kiếm cấp không, một vết chém khá nhanh và chính xác. Người tạo ra vết chém này có kỹ năng khá thành thạo. Một người sử dụng kỹ năng thành thạo ạ. À? Tuy có phân tích qua những còn nhiều thứ mình chưa hiểu, có vẻ đây là một đối thủ khó chơi rồi. Bỗng nhiên anh nghe được tiếng gầm lớn từ đằng xa vọng lại. Âm thanh này. Han Sung Jun chạy nhanh như bay qua đó. Ở trong hang, một con sói khổng lồ lại bị đánh gục và đá ra khỏi hang. Anh cũng nhận ra thứ mà mình đang tìm kiếm. Đây rồi. Điều kiện qua thử thách tầng 5 thủ lĩnh người sói đã chết, đang xác định nguyên nhân và cách xử lý. Han Sung Jun bàng hoàng, mục tiêu của mình đã bị hạ gục rồi sao? Giờ sao đây? Màn hình thông minh lại báo, hoàn thành phân tích, đã có một thách đấy giả từ chiều không gian khác xâm nhập vào không gian nhiệm vụ của bạn. Điều chỉnh lại mục tiêu của nhiệm vụ, tiêu diệt thách đấu giả đã xâm phạm vào không gian nhiệm vụ của bạn. Han Sung Jun lại đánh giá tên phá đám kia, xâm nhập vào đây à, một thách đấu giả từ chiều không gian khác. Vậy ngoài trái đất còn có nhiều chiều không gian khác sao, vậy là có rất nhiều tháp thử thách khác à, đúng là sự việc càng khó đoán. Tên phá đám kia lên tiếng, một thách đấu giả ở chiều không gian kém phát triển, có vẻ người đến chỗ này làm nhiệm vụ nhỉ. Hắn ta lại dương chiếc kiếm của mình ra, ngươi sợ quá không nói được gì à, có vẻ đây sẽ là kết thúc của ngươi rồi. Han Sung Jun dùng thanh kiếm nhỏ của mình để chặn lại thanh kiếm khổng lồ của tên thách đấu giả kia, có vẻ tên này khó chơi rồi đây nhiệm vụ trên màn hình của nam chính đã được chuyển thành tiêu diệt thách đấu giả đã xâm phạm vào không gian nhiệm vụ của bạn lúc này hai người đã mặt đối mặt sẵn sàng chiến đấu nam chính thầm nghĩ trong lòng mình không hề biết mục tiêu sẽ bị một người khác cướp mất dù vậy có vẻ mình nên thấy may vì thí luyện vẫn chưa thất bại tên thách đấu giả lại lên tiếng khiêu khích sự nhẫn nại của han sung jun ừm cách ngươi không thể trả lời nổi ta cho thấy ngươi đang bị khiếp sợ rồi thì phải ừm vậy thì ta bắt đầu đây chuẩn bị mà chết đi hắn ta đã tấn công rồi trên mặt của han sung jun không hề có một chút sợ sệt nào tên thách đấu giả nặng nề lết tấm thân to lớn cùng lớp áo giáp sắt khổng lồ chạy về phía han sung jun anh không hề nao núng mà dùng chân đá một con sói bị hạ gục trên mặt đất nên và nhắm đến mục tiêu là tên thách đấu giả kia cứ như thế cuộc chiến mới thực sự bắt đầu tên thách đấu kia cũng không phải hạng xoàng hắn ta nhanh chóng đỡ được và gạt con sói khổng lồ sang một bên nam chính khiêu khích anh ta bắt được rồi han sung jun nhanh nhẹn dùng kiếm chém tên thách đấu kia từ phía sau anh lại ngỡ ngàng thêm lần nữa cái quái mình đang định chém cái áo giáp của hắn ta thành hai mảnh tên thách đấu cũng nhìn ra tâm tư của anh hắn gằn giọng nói lớn ngươi nghĩ đơn giản nhỉ nói rồi hắn ta vung chiếc kiếm khổng lồ đang tỏa ra những luồng yêu khí màu tím lên người của han sung jun ngay lập tức anh bị đánh bay về phía sau thanh kiếm trên tay cũng bị hạ xuống mặt đất han sung jun tiếp đất tại một chân núi đá cách đó không xa cánh tay anh bị đập mạnh trên nền đá thô cứng nên đã bị chảy máu tung tóe anh khó nhọc ngồi dậy ô oh, không ngờ ngươi lại chặn lại được quang kiếm của ta cũng hơi phiền phức nhỉ ngươi không dễ hạ như ta nghĩ han sung jun nổi giận đùng đùng hét lớn một kẻ xâm nhập từ chiều không gian khác, ngươi, tại sao ngươi có thể xâm nhập vào vùng không gian này của ta? Tên thách đấu giả cười lớn bước lại gần, quả nhiên là một tên gà mờ, ngươi còn không biết đột nhập tầng là gì nữa, Han Sung Jun chỉ biết chửi thề, chết tiệt. Tại sao, sao mấy thứ này luôn xảy ra trong tầng thí luyện tháp của mình chứ? Tên kia giải thích ngay cho anh hiểu, đừng trách ta, tòa tháp này vốn luôn như vậy ngươi chưa biết đó thôi, ta sẽ không khiến mọi việc trở nên lôi thôi mà chấm dứt việc này ngay ở đây. Khoan đã, ít nhất ngươi có thể cho ta biết đột nhập tầng không gian là gì được không? Tên nhìn anh đến cạn lời, dù sao thì kiểu gì ngươi cũng chết nên chẳng quan trọng. Một trong những tính năng được mở khóa ở tầng 8 được gọi là đột nhập tầng không gian, ngươi có thể mua vé ở cửa hàng để xen ngang vào thí luyện của người khác. Han Sung run lại lên tiếng hỏi, "Còn nữa, ngươi có nhắc tới không gian khai sinh, như vậy có nghĩa là ngươi tới từ một chiều không gian khác sao? Ngươi nghĩ ta còn có thể đến được từ đâu nữa chứ?" Nam chính dường như cũng đã nắm bắt được vấn đề, "Ta hiểu rồi." Anh lại lộ ra vẻ nguy hiểm nói, "Con mắt sự thật, đôi mắt anh lại chuyển sang màu tím. Đã kích hoạt kỹ năng con mắt sự thật. Mục tiêu đang nói thật. Anh cũng thẫn thờ đôi chút khi biết tin này. Vậy là hắn ta không nói dối. Tên thách đấu giả kia cũng bực mình vung kiếm lần nữa. Ngươi đã làm một việc rất hỗn xược. Sao ngươi dám soi xét ta? Han Sung Jun liền giải thích. À thì đúng vậy đấy. Ngươi định làm gì đây? Tên thách đấu giả kia cũng bất ngờ. Cái gì? Sao một tên khốn gà mờ mà dám? Han Sung Jun đáp lại. Vì ngươi đã nói cho ta thông tin ta cần. Đổi lại ngươi có muốn biết điều gì thú vị không? Ta có thể chịu đựng cách tay gãy như này là nhờ vào một thứ kỹ năng chống đau đớn nghĩa là ta không có phải đỡ lấy cánh tay vì đau đớn. Nếu ta thả cánh tay này ra, màn hình hiển thị, kỹ năng phục hồi cấp tốc đã được kích hoạt. Kỹ năng phục hồi cấp tốc của ta sẽ tự động chữa lành nó. Ta làm vậy vì nghĩ rằng chỉ khi nhìn ta giống như đang trong tình thế bất lợi ngươi mới chịu nhả ra vài thông tin đúng sự thật thôi. Quả thực vậy, cánh tay của Han Sung Jun ngay lập tức liền lại nhờ vào một dòng ánh sáng xanh đặc biệt. Điều này khiến cho tên thách đấu giả kia chỉ biết ngẩn ngơ trố mắt. Hắn ta lại vung quang kiếm đến, ngươi là kiếm kỹ có khả năng trị liệu sao? Nhưng nếu sức mạnh thực sự của ngươi chỉ như lúc nãy, thì không thể thay đổi sự thật là ngươi sắp chết rồi đâu han sung run dậm một chân xuống nền đất thanh kiếm liền nhảy lên tay anh ta không yếu như ngươi nghĩ đâu không hiểu sao sức mạnh của ta lại cứ liên tục tăng cao chỉ số của bạn đã được tăng lên vĩnh viễn nhờ linh hồn dự trữ sức mạnh tăng hai khéo léo tăng ba thể lực tăng bốn pháp lực tăng năm chống chịu tăng bảy tên kia lại ngỡ ngàng ngươi có cả kỹ năng trị liệu và tăng cường sao hiệu ứng đặc biệt của áo choàng sát thủ đã được kích hoạt tốc độ di chuyển cộng 15%, thời gian còn lại 59 giây anh nhanh chóng thi triển ra tốc tức thời tên thách đấu giả kia kinh ngạc, điên rồi, sao một tên thách đấu giả ở tầng 5 lại có nhiều kỹ năng đến vậy? Han Sung Jun hừng hực lao đến tấn công tên kia. Hắn ta yếu ớt chống đỡ lại, khốn kiếp, có phải vì đây là tầng 5 không, sao hắn có thể mạnh đến như vậy được? Rồi hắn ta lấy ra quang chiêu của mình, bàn tay hắn đầy những xương sẩu, khặc, tên giả mở cửa hó cửa hết. Han Sung Jun cũng nhận ra hào quang. Anh nhẹ nhàng uốn lượn người trên không trung để né chiêu, đó là một kỹ năng tăng cường cấp cao, bị nó đánh trúng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng vì chỉ số của mình cao hơn, mình tin có thể tránh được sát thương nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vấn đề thực sự là, áo giáp của hắn là một trang bị cao cấp mà mình không thể xuyên thủng với kỹ năng hiện tại. Nhưng mà, nếu mình cứ gây áp lực cho nó như này. Nói rồi anh vung đến một chiêu thức khiến cả người tên thách đấu kia như bị giật điện. Hắn ta run rẩy kêu lên, "Cái gì nữa đây?" Đó là Lôi Kiếm, tấn công bằng vũ khí này sẽ có 10% khả năng tạo ra hiệu ứng lôi điện. Han Sung run hài lòng thốt lên, "Đúng rồi, phải như vậy chứ." Cả người tên kia bị phóng lôi điện đến sáng bừng, hắn ta cong người kêu lên đau đớn sau đó hắn ta trở lại trạng thái sắt đá như bình thường ngã đập mạnh lên một tảng đá lớn nam chính đứng nhìn tên thách đấu giả kia từ từ ngã xuống anh thầm đánh giá sẽ khó khăn lắm nếu như chiếc áo giáp đó có chống lại được hiệu ứng tê liệt nhưng thật may là ván bài này đã ngã ngũ tên kia vẫn nằm trên mặt đất run rẩy trông vô cùng thảm hại hắn ta cất tiếng hỏi nếu như trong tình huống bình thường thì ta đã thắng rồi làm sao mà một kẻ thách đấu giả tầng năm lại có thể có nhiều chiêu thức đến như vậy Han Sung Jun đưa thanh kiếm lên cao đáp, chính ngươi mới là người chủ quan vì quá tin vào cái áp giáp và cấp độ trên lệch của mình nói rồi anh vung mạnh thanh kiếm kết thúc thôi tên kia vẫn còn muốn níu giữ khoan đã ta sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của ngươi mà nhưng han sung jun chỉ nhàn nhạt, nhạt đáp ta không cần tên khốn man dợ nói rồi anh dùng thanh kiếm của mình kết thúc tên thách đấu giả tầng 8 ngu ngốc kia khi thanh kiếm được găm mạnh xuống máu phun ra sinh mệnh của tên thách đấu giả cũng kết thúc han sung jun nhìn hắn ta không chút đau buồn chỉ có sự lạnh nhạt càng ngày mình càng dửng dưng với việc giết chóc nhưng mà nếu như trần trừ mỗi lần xuống tay thì sẽ rắc rối to màn hình điều khiển lại phát ra tín hiệu chúc mừng bạn đã hoàn thành tầng 5 của tháp thí luyện khi nhận kết quả của cuộc chiến đấu tên thách đấu giả kia cũng dần tan biến theo làn sương khói han sung jun cũng nhanh nhẹn đưa tay ra hấp thụ hết làn sinh khí đó bạn đã hấp thụ linh hồn của thách đấu giả kết azad sức mạnh tăng thêm 15%. lăm phần trăm han sung jun thở phào vù xém chút nữa thì không hấp thụ được nếu chết trong chiều không gian khác thì ngươi có biến mất không nhỉ nhưng mà sao thông báo phần thưởng không thấy đâu màn hình thông báo đến anh độ khó của thử thách không có phần thưởng tất cả phần thưởng sẽ được sửa đổi bạn đã học được kỹ năng tam bộ chảm a bạn nhận được bảy nghìn điểm phần thưởng hoàn thành bạn được nhận thêm ba nghìn điểm ồ oh, phần thưởng danh c trừ giờ đã thành danh a trừ phần thưởng gốc thay đổi nhiều đến mức này mới thấy được tên kỵ sĩ xâm nhập đó mạnh đến nhường nào có được kỹ năng cấp a trừ quá ngon bạn sẽ tiến vào sảnh tầng 6, tất cả vết thương và hiệu ứng bất thường sẽ biến mất thông tin của thách đấu giả han sung jun sẽ được hiển thị trên bảng chỉ số anh cũng hiên ngang bước ra từ chiếc vòng xanh đó. Sau đó anh đi hoặc đi đến kho đồ để mua các trang bị. Anh ngồi bên trong một căn phòng đơn sơ, thầm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, chiều không gian xâm lược thực sự có tồn tại, không được mất cảnh giác trong tháp thí luyện. Mình muốn dành nhiều câu hỏi cho đến tầng 8. Màn hình ngay lập tức hiển thị: Hãy viết câu hỏi của bạn muốn hỏi, admin sẽ trả lời những câu hỏi của bạn trong khả năng cho phép, số lượng câu hỏi của bạn có thể hỏi là 5. Han Sung Jun nhàn nhạt, nhạt nói: mình nên hỏi tầng xâm lược ở chiều không gian khác là gì và mình có được cảnh báo nếu một thách đấu giả ở tầng khác xâm nhập vào khu vực thử thách của mình hay không. Có lẽ vậy thôi, câu hỏi của bạn đã được gửi đi. Câu trả lời đã được phản hồi, có vẻ là rất nhanh. Nam chính nghi hoặc, nhanh vậy sao? Anh bấm nhận câu trả lời. Tầng xâm lược là hệ thống mà bạn có thể xâm chiếm vào khu vực thử thách của người khác nhưng chỉ trong 10 cấp đầu. Tuy nhiên, bạn không thể can thiệp những thử thách đặc biệt như là thử thách kết hợp. Đây là chức năng bạn có thể được sở hữu ở tầng thứ 8, nghĩa là giờ bạn không thể sử dụng được anh lại chạm nhẹ vào một vùng đây là câu trả lời mà mình cần biết cách nào để xâm nhập vào không gian nhiệm vụ của người khác màn hình hiện lên chấm than đỏ cảnh báo bạn không thể có thông tin này trong tầng hiện tại chỉ có câu hỏi đầu tiên được trả lời nên số lần cậu hỏi sẽ không bị mất hết han sung jun cũng khá ngạc nhiên sao cơ số lượt câu hỏi không phải cứ hỏi là được trả lời sao cũng ngay là không mất lượt hỏi oan anh đã thầm thấy may mắn vì điều đó han sung jun lại tiếp tục công việc dùng thử đồ ngon nhất mình có nào kho đồ nói rồi anh thò tay vào bên trong anh lôi ra kho báu cất giữ của mình chiếc khiên đã vỡ làm nhiều mảnh bạn đã dùng hộp sữa chữa ma thuật của cờ joken để sửa lại khiên thợ săn bí ẩn bạn đã dùng số lượng hộp sửa chữa ma thuật của cờ joken ô tính năng sửa của cái hộp này tốt hơn mình nghĩ bạn đã dùng đá tẩy rửa anh nhìn viên đá trên tay mình đã nghĩ đá tẩy rửa này là đồ không được như ý mấy nhưng mà dùng nó để tắm đúng là quá ổn mà thời gian còn lại vào tầng 6 thử thách một tiếng 12 phút hưng còn nhiều thời gian ha xem sơ qua bảng xếp hạng thử thách và bảng cộng đồng xem nào bảng xếp hạng thử thách anh nhìn xong rồi nghi hoặc ừ mình thứ ba sao nhảy từ thứ 16 lên thứ ba sao Han sung Jun ôm cầm ngẫm nghĩ mình vậy là có được ích lợi của những người đứng trong top rồi nhỉ để mình sẽ nhận được gì khi đến được tầng 8 nào màn hình lại thông báo bạn đã vào cộng đồng độ khó khó mua kỹ năng kháng hiệu ứng bất lợi đi nó sẽ giúp ích nhiều trong việc giết và cướp đồ của thách đấu giả khác đó nếu còn không mua kỹ năng ấy thì sẽ không bao giờ làm được mấy chuyện giết và cướp hay phản bội đâu do khi làm mấy việc đó sẽ bị hiệu ứng sợ hãi lo lắng đó anh nói bảng chất hiện tại khốn kiếp Ngưng cái việc cướp giết lại đi, lũ vô nhân tính, lũ quái vật, ngậm mồm lại, đã không làm được thử thách rồi mà còn ồn ào. Nếu qua được tầng 4 và đã giết người rồi thì tỏ ra thánh thiện làm gì, thành tựu giết chóc và cướp đồ là thứ hữu dụng nhất đó, may có bị ngu không. Đúng là hỗn loạn mà, đúng như đã nói, nơi này đúng là vô trật tự và hỗn loạn, chuyện gì thế này? Kỹ năng kháng hiệu ứng bất lợi là một kỹ năng đang mua bán tích cực nhất hiện giờ, có giống gươm hai lưỡi không nhỉ? Mặc dù hiệu ứng kháng lại tâm lý bất ổn của nó khá hay, nhưng nó cũng có những hạn chế khi dùng người dùng sẽ phải mất một chỗ để có thể mang theo kỹ năng đó và chỉ dùng trong một số ít trường hợp, nhưng mình nghĩ vẫn nên mang theo. Anh giật mình khi nhìn thấy màn hình hiện lên, này mọi người, có biết cái tên khốn đã cho chúng ta thông tin tầng 4 đã đổi tên thành công chúa xô đi chưa? Mặc dù chỉ là cạnh tranh giữa các thách đấu giả thôi, nhưng mà họ đang định hùa nhau giết hắn ta thật sao? Gã đó là tên đã phá hoại ở tầng 4 nhỉ? Mình có nhớ là chính hắn đã chủ động khiến mọi người thù ghét lẫn nhau. Han Sung Jun cho mày, đừng có nói là sẽ gặp lại tên đó nữa nhé. Anh vuốt cái màn hình, công chúa Sô đi hả? mình sẽ ghi nhớ cái tên đó. màn hình lại hỏi bạn có chấp nhận thử thách tầng sáu độ khó khó. nhiệm vụ lần này là chinh phục điều kiện qua nhiệm vụ chiếm lấy một trong các trạm xung quanh trong thời gian giới hạn. thất bại, thách đấu giả chết hoặc hết giờ. phần thưởng thử thách một hộp bí mật B hình phạt thất bại chết. Han Sung Jun nhìn về thử thách ở phía trước. đó là một vùng nước vô cùng rộng lớn. trên đó có những bậc và trạm nghỉ chân màu đỏ. nam chính Han Sung Jun nghi hoặc lần này là đại dương sao. đồng đội phân bổ đã xong hợp tác đồng đội để hoàn thành thử thách. Han Sung Jun vẫn còn điều chưa hiểu đã hỏi với lại, ủa khoan đã, sao đồng đội của mình không thấy đâu, đừng nói là ngủ quên chứ. Bỗng một thanh giáo vô cùng sắc nhọn, trên thân nó còn được điểm suýt cầu kỳ vung xuống phía của nam chính. Anh nhanh nhẹn nghiêng người tránh được một chiêu, đồng thời lấy tay giữ lấy nó. Từ trên không trung, một bóng người có phần nhanh nhẹn xuất hiện. Tên kia nhìn thấy Han Sung Jun thì bất ngờ trợn tròn mắt. Anh ta cũng theo đà mà ngã rối xuống đất. Han Sung Jun nghiêm nghị hỏi, tấn công cả đồng đội luôn sao, cậu đang làm gì vậy hả? Tên kia lườm anh cháy cả tóc, chết tiệt, mày sẽ biết lý do nếu như theo dõi bảng cộng đồng. Giết người là cách dễ nhất để nhận phần thưởng. Nam chính hỏi vặn lại anh ta, vậy giết đồng đội sẽ không sao, miễn là có phần thưởng nhỉ? Tên kia như phát điên lớn giọng đáp lại, ha ha, cái thằng khốn đạo đức giả này, trước khi tỏ ra lương tri, thì hãy nhìn lại xung quanh đi. Quanh anh lúc này là những mảng ký ức chém giết vô cùng đau thương, những người đồng đội ngã xuống cầu xin. Khoan đã, đừng làm vậy, chúng ta là đồng đội mà, tao không sai, có trách thì hãy trách tòa tháp thử thách đi. Gương mặt những người vì phần thưởng mà bất chấp chém giết, trên mặt anh ta chỉ còn là cuồng si máu me và chết chóc chết lẹ đi để tao còn nhận phần thưởng nữa a à, a à, a à. thẳng phản bội cứu tôi a à, tên kia hỏi han sung jun giờ thì mày đã hiểu chưa thằng đạo đức giả lưỡi kiếm sắc bén vung lên cuộc tàn sát của những người trong cùng một tổ đội đang diễn ra trong lúc đó lại có hai người bắt tay hữu nghị vào những thời khắc như thế này chúng ta nên kết hợp sức mạnh lại cô gái mập vui vẻ thật mừng vì gặp được người nghĩ giống tôi cô gái gầy khinh thường nhìn đám người đang chém giết xung quanh phản bội trắng trợn như vậy sao mà được cô mập run run ngấn mỡ dưới cổ đúng là mấy tên ngu ngốc không hợp tác sao qua được thử thách cô gầy nhanh như chớp đâm kiếm vào bụng cô mập đúng vậy ha đáng lẽ ra mày cũng nên chú ý luôn là tao là loại người không cần đồng đội ánh mắt cô mập tràn đầy bàng hoàng cô gầy lộ ra biểu cảm xấu xa nếu mà bắt tay tao không có chút phòng bị như vậy thì sao mà là một thách đấu giả được đây hệ thống thông báo bạn đã đạt được thành tựu đâm lén sức chống chịu đã tăng thêm một màn đâm lén này diễn ra ngay bên cạnh ha sung jun tên đồng đội của anh khinh bỉ hãy thành thật nhé mày cũng muốn có phần thưởng mà phải không nên ngưng đạo đức giả đi tên đồng đội dởm thấy han sung jun không để ý đến mình liền âm thầm lấy ra thanh kiếm cơ hội hắn đâm mạnh kiêm về đầu của anh chết đi trên mặt han sung jun chỉ có bình tĩnh không gợn sóng anh vung cây thương mà nãy tóm được của tên này đâm xuyên qua người hắn tên đồng đội dởm phun máu tung tóe chó chết sao mà hắn có thể hệ thống thông báo bạn đã đạt được thành tựu phản bội sức mạnh đã tăng thêm một han sung jun thậm chí còn không liếc nhìn tên kia lấy một cái quá yếu mái tóc anh bị gió thổi bay một thử thách đặc biệt sao thử thách kết hợp đồng đội mặc dù vậy thử thách này cũng chẳng khác mấy một sự kiện thông thường cả nhưng mà khi chiến thắng có thêm một kỹ năng cao cấp thì quả là một nhiệm vụ khá ổn mình cần cố gắng chiến thắng ở nhiệm vụ lần này mình sẽ không giết người một cách vô cớ làm gì cả ánh mắt han sung run sắc bén nhưng mà nếu ai đó cho mình lý do thì lại khác nguồn năng lượng phát sáng trên lòng bàn tay một người chơi sử dụng hệ phép thuật của mình khiên phép nguồn nước xung quanh chỗ người này tụ lại thành một lớp mà nước người chơi này lộ ra nụ cười dị hộng ha ha thử thách này chỉ dành cho những kẻ có thể sử dụng phép thuật liên quan đến thủy thuộc tính như ta mà thôi gã ta giật mình quay đầu nhìn sang một bên ừ han sung jun di chuyển nhanh đến nỗi khí lưu quanh người anh khiến cho nước ở hai bên đường đi bắn lên cao thoát cái anh dậm mạnh chân làm mấy cái bệ đá đập rình đè ép trên mặt nước han sung jun tung người nhảy lên cao ánh mắt anh không chút tình cảm dư thừa tên sử dụng thủy thuật cảnh giác hửng ừ. tên này là ai han sung jun đạp mạnh xuống khiên nước tên người chơi thủy thuật cười chế giễu ha ha đây là khiên phép chống đạn đấy thằng khốn à thế nhưng đáp lại gã là tiếng vỡ của khiên nước han sung Jun thân thiện chào hỏi hắn bảng đế dày lên mặt tên này quay 360 độ phun máu tứ tung cơ thể gã đạp mạnh xuống đất rồi ma sát đi cả một đoạn han sung Jun nhẹ nhàng đáp xuống bên dưới cũng có hơi quá tay nhưng nếu mình làm vậy những người chơi xung quanh thấy cảnh này thì tái mặt hắn là một cao thủ sao mình sẽ đi đường khác vậy bọn họ quay đầu lại luôn tên khốn quái vật kết quả này nằm trong suy nghĩ của nam chính mình có thể hù được người khác thành thật mà nói thì phần thưởng mình cũng muốn lắm nhưng mà mình không muốn giết người vô cớ. Hệ thống nhắc nhở anh, đoạt lấy cứ điểm trong thử thách, nếu có thành viên đội khác bước vào cứ điểm của bạn. Quá trình chấm điểm sẽ tạm ngưng, hãy ngăn chặn kẻ địch chiếm cứ điểm của bạn, thời gian còn lại 9 phút 59 giây. Han Sung Jun ngồi khoanh chân nhìn cửa sổ hệ thống, chỉ cần trụ trong cứ điểm này trong 10 phút nữa thôi. Anh tính toán, những thách đấu giá danh cao không dùng đá quay lại ở tầng 5, chắc đã hoàn thành tầng 6 rồi ngay khi vào tầng này ngay lập tức nhỉ, hầu hết thách đấu giả ở đây đều là danh thấp nên khá là dễ cho mình suy nghĩ của anh xoay chuyển thử thách tầng 6 khiến mình nghĩ đến nhiều điều không tin tưởng bất kỳ ai lòng chắc ẩn đặt nhầm chỗ mới là một sai lầm đây mới đúng là bài học rút ra cho thử thách tầng này bất cứ ai kể cả đồng đội cũng có thể là kẻ thù cho dù mình có tha mạng cho người nào đó để họ đến cứ điểm khác thì họ cũng sẽ phải chết mà thôi hệ thống thông báo có người vào cứ điểm của bạn han sung hun quay đầu nhìn kẻ tiến vào đây là một nhóm bốn người trông có vẻ khá mạnh tóc vàng lên tiếng trước he 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 đúng là ấn tượng đấy mày đang tự hỏi sao lại có đến bốn người trong thử thách tổ đội hai người đúng không han sung hun không có chút gì gọi là nghi hoặc nhìn vào các người thì rõ ràng quá rồi mà bốn thằng đi chung kết hợp hai đội với nhau để có thể chiếm lấy lợi thế trước các đội khác tóc vàng kêu căng đúng rồi đấy như mày đã nói hắn ta lộ ra sắc khí chết đi thẳng khốn một tên cầm khiên với một tên cầm kiếm xông lên trước han sung hun đã sẵn sàng để đốn tiếp bọn chúng tên đứng cạnh tóc vàng sử dụng ma thuật trái tim cùng nhịp trước ngực han sung hun tỏa ra ánh sáng ma thuật biểu thị anh đã trúng chiêu thuộc tính đặc biệt của trái tim cùng nhịp cơn đau của kim ji huyên sẽ được chia sẻ với han sung jun tên kim di huyên móc ra một con dao hắn không chần chừ đâm xuống bàn tay phải của mình cơn đau lập tức truyền qua han sung hun khiến anh không thể cầm chắc thanh kiếm trong tay thanh kiếm rơi leng keng xuống đất anh cắn chặt răng nhìn bàn tay của mình kỹ năng giảm đau được kích hoạt mọi cơn đau sẽ giảm 15%. tên cầm khiên xông đến hắn ta hất ra một thùng nước han sung hun không tránh khỏi việc dính nước nước biển sao hệ thống thông báo bạn đã chạm nước biển của thử thách sức mạnh giảm 10 nhanh nhẹn giảm 10 bền bỉ giảm 10 thời gian hiệu ứng bất lợi tồn tại còn lại 2 phút 59 giây nước biển từ trên đỉnh đầu anh suối xả chảy xuống có cả hiệu ứng bất lợi khi chạm vào nước biển ở thử thách này à tên tóc vàng đã gia nhập cuộc chiến cả bốn tên cùng lao đến Han sung hun vẫn có thời gian nghĩ chuyện sẽ lưỡi kiếm sắc lạnh bổ xuống tồi tệ anh nở nụ cười biến thái như mấy nhân vật phản diện nếu như mình là một thách đấu giả bình thường mấy tên kia xông đến với vẻ mặt nắm chắc chiến thắng Han Sung Hun xoay người tránh đi đường kiếm của một tên. Giọng nói anh hờ hững, kế hoạch của bọn mày là loại bỏ vũ khí và làm sụt giảm chỉ số của tao cũng không tồi đâu, nhưng bọn mày đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Năm ngón tay của anh trồng về mặt của tên này. Đầu của hắn bị anh bóp chặt, theo bước di chuyển của nam chính mà bị ấn mạnh ngược ra sau, và đó là sự thật rằng bọn mày đã chọn sai đối thủ rồi. Một cơn chấn động mạnh bùng nổ, sàn cứ điểm lún xuống rồi nứt ra. Ba tên còn lại kinh hãi đến há hốc miệng. Hệ thống thông báo, bạn đã nhận được thành tựu một chiêu giết người, bạn đã học được kỹ năng khinh thường kẻ yếu cấp độ F. Tên cầm khiên thấy đồng bọn của hắn đầu nát bấy chỉ còn phần dưới thì thốt lên, đờ mờ. Kỹ năng khinh thường kẻ yếu cấp độ F, thành thạo 0%, hiệu quả, nếu đối phương không thể vượt qua bất cứ năng lực nào của người dùng, tăng cường sức mạnh theo độ khác biệt trong năng lực. Tên đầu chọc vung kiếm chém đến, chết đi, hệ thống nhắc nhở, chỉ số của tất cả đối thủ hiện tại đều thấp hơn bạn. Kỹ năng khinh thường kẻ yếu đã được kích hoạt, sức mạnh đã tăng một. Thanh cự kiếm chém mạnh xuống khiến mặt đất lủng một lỗ. Han Sung Hun cho hắn một cú thúc đầu gối vào chính giữa mặt. Tiếp đó anh làm một cú xoay người trên không, gót chân anh đá mạnh xuống đầu của hắn ta. Hệ thống thông báo, bạn đã nhận được danh hiệu sát nhân tàn nhẫn, khéo léo đã tăng một. Xác của đầu chọc văng về phía hai tên còn lại. Tóc vàng tức đến nghiến răng canh kết. Han Sung Hun chậm rãi đi về phía bọn chúng. Kim Ji Huyên hỏi tên tóc vàng, bọn mình làm gì bây giờ? Mình có phải tấn công cùng lúc không? Tóc vàng lạnh lùng vung kiếm, chém vào chân hắn ta. Kim Ji Huyên hai mắt trợn tròn mất đi một chân khiến hắn đau đớn ngã xuống đất cơn đau lập tức chuyển đến chân han sung jun anh chống tay khuỵ xuống đất han sung jun cắm môi đúng như tên đó nó đau đớn là thứ duy nhất mà cả hai đều chia sẻ với nhau may mà không tính thêm tổn thương nữa nhưng vấn đề là hành động của mình sẽ bị hạn chế vì cơn đau kim di huynh gầm lên thằng khốn nạn may có phải là người không thế đáp lại hắn là lưỡi kiếm sắc bén đâm đến tóc vàng đâm vào bên bụng hắn đừng có lại gần tao han sung jun lập tức cảm nhận cơn đau trên bụng kim di huynh cầu xin dừng lại đi tóc vàng uy hiếp nhìn han sung jun tao sẽ đục lỗ thằng này nếu mày đến gần hơn đấy han sung jun ôm bụng ơn trời mình vẫn có thể di chuyển được vì kỹ năng kháng đau đớn của mình nhưng mà cứ thế này thì cũng khó mà đối đầu với tên kia anh bắt đầu hành động có vẻ như đây là phương pháp duy nhất rồi nhỉ đó là giết chết tên ma pháp sư có trái tim cùng nhịp han sung jun ném mạnh cái khiên về phía tên đó kim ji Hyun bị cắt đứt cổ máu túa ra như suối bởi vì tác dụng của trái tim cùng nhịp mà nam chính ngay lập tức được nếm trải nỗi đau cổ bị đứt lìa ư ừ anh đau đớn đến mức ôm cổ quỳ dạp xuống đất âm thanh rên rỉ khó khăn thoát khỏi cổ họng tóc vàng không từ bỏ thời cơ đây là cơ hội duy nhất của mình gã lao đến chém mạnh thanh kiếm xuống han sung dung chấp hai tay vào nhau bắt lấy máu trên tay anh nhuộm đỏ lưỡi kiếm khi anh ngẩng đầu lên vẫn thấy mồ hôi lạnh đang chảy trên mặt cảm giác bị cắt cổ đúng là gắt thật đấy may cũng tò mò cảm giác đấy đúng không nào gương mặt tóc vàng tái xanh cánh tay cầm kiếm của gã run rẩy mình tôi rồi han sung run bất người đứng lên đồng thời bẻ gãy lưỡi kiếm anh nắm lấy lưỡi kiếm bị gãy đó mặc cho tay mình máu thịt bé bét vết thương trên tay dường như chẳng chẳng nhằm nhò gì so với ý muốn giết tên trước mặt tóc vàng rất nhanh đầu rơi máu chảy trước khi hoàn toàn lìa xa cõi đời hắn vẫn kịp thốt lên lời chăn chối hệ thống thông báo bạn đã nhận được thành tựu kẻ leo tháp máu lạnh bạn đã nhận được một năm điểm hết giờ bạn đã chiếm đóng một lãnh địa những người sống sót bắt đầu ăn mừng bọn mình vẫn sống kìa họ ôm lấy đồng đội của mình bọn mình làm được rồi người đồng đội kia mắng đùa ê dừng lại đi gớm không chịu được ha ha liệu có phải do ai đó đã xúi dục làm cho nhiều người nhiệt tình về cái thành tựu giết người vào khởi đầu thí luyện không cuối cùng thì những kẻ thắng cuộc lại là những người vẫn duy trì được đội của họ tất nhiên là han sung jun nhìn tên ở gần mình vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ có kẻ máu tươi nhiễm đầy tay không hề có chút xíu cảm giác hối hận nào mình mình chẳng làm gì sai cả bọn khốn đó bị giết âu cũng là lỗi của chúng thôi han sung jun nhìn bàn tay đầy máu của mình tự hỏi đối với những người khác mình có giống một con quái vật như thế không hệ thống thông báo xin chúc mừng bạn đã vượt qua tầng 6 của tòa tháp thí luyện, phần thưởng hộp ngẫu nhiên cấp độ B sau khi hoàn thành thí luyện của bạn đã được gửi đến kho đồ. Bạn đã nhận được 8000 điểm, xin hãy di chuyển đến phòng chờ, cánh cổng dịch chuyển mở ra. Han Song Jun sử dụng kỹ năng hấp thụ linh hồn của mình trước khi rời khỏi. Bạn đã hấp thụ linh hồn của Lee Song Jun, bạn đã hấp thụ linh hồn của Kim Ji Hwin. bạn đã hấp thụ linh hồn của Song Ji bạn đã hấp thụ linh hồn của Han Se Ok Jun. Thành thạo thiên phú bẩm sinh chiêu hồn của bạn đã chạm mức 100%, thiên phú bẩm sinh chiêu hồn của bạn đã tăng lên một hạng, chiêu hồn cấp bậc D bạn đã vào phòng chờ tầng 7, danh sách thành tựu đã được tạo han sung jun tò mò danh sách thành tựu cửa sổ trạng thái hiển thị danh sách thành tựu thành tựu hạng s hồi quy giả đầu tiên thành tựu hạng a không thành tựu hạng b không thành tựu hạng c một chiêu giết người thành tựu hạng d kẻ leo tháp máu lạnh thành tựu hạng e người chịu lửa sát nhân tàn nhẫn thợ săn goblin kẻ phản bội thành tựu hạng f không han sung jun có chút bất ngờ ô thành tựu hạng s hồi quy giả đầu tiên à đúng là nó không phải một thành tựu bình thường đâu nhỉ anh ấn vào màn hình cửa sổ mình có nên xem chi tiết hơn không một chiêu giết người hạng c nhận được thành tựu khi bạn giết được một người thách đấu chỉ bằng một chiêu phần thưởng thành tựu là kỹ năng khinh thường kẻ yếu hạng d sát nhân tàn nhẫn hạng e nhận được thành tựu khi bạn liên tục giết được nhiều người thách đấu mà không do dự phần thưởng thành tựu là tăng độ khéo léo thêm một kẻ leo tháp máu lạnh hạng d nhận được thành tựu khi bạn giết được nhiều hơn năm thách đấu giả trong một thí luyện phần thưởng thành tựu là nhận một năm trăm điểm han sung jun suy nghĩ hùng hình như mình đã nhận khá nhiều thành tựu từ việc giết chóc nhỉ và khi nhận được một thành tựu, có vẻ như mình sẽ được trao cho kỹ năng, chỉ số, điểm và nhiều loại phần thưởng khác. Anh mở ra kho đồ. Hệ thống hiển thị, hộp ngẫu nhiên cấp B, một chiếc hộp được bọc bằng nơ vàng sẽ cho bạn một vật phẩm ngẫu nhiên, khi mở hộp, bạn sẽ nhận được một vật phẩm từ hạng F tới B. Han Sung Jun nghiên cứu, một cái hộp ngẫu nhiên à, đoán là cái phần thưởng thí luyện tầng 6 sẽ trả tốt đi đâu được cả, nếu là vật phẩm từ hạng F đến B thì cũng không cần mong chờ gì cho lắm. Anh bắt đầu mở quà, cứ mở ra xem thế nào đã, rồi mình sẽ hoàn tất việc hấp thụ linh hồn sau một luồng ánh sáng bên trong hộp chiếu ra khi nắp hộp được mở. Han Sung Jun dường như nhìn thấy thứ gì đó vọt lên. Thứ đó lộ nhào trên khâu trung vài vòng điệu nghệ, một con góp lần lùn tẹt đáp xuống đất. Han Sung Jun ngẩn người, hửm, con góp lần tí hon không ngừng phát ra hắc khí u ám. Han Sung Jun vẫn chưa hiểu chuyện gì, cái gì đây, mình cần phải đỡ lấy nó à? Con góp lần không mấy thân thiện nhìn anh chằm chằm. Han Sung Jun phóng người muốn tóm lấy nó, con tiểu yêu xoay tròn tránh đi. Cứ mỗi lần anh sắp bắt được nó thì nó lại lùi được mất. Han Sung Jun bật mạnh người, con tiểu yêu tinh bị anh tóm lấy han sung run cười ngoác miệng ha bắt được rồi nhá tiểu yêu tinh la hét kêu gào nó đánh đá táp thật mạnh lên cánh tay của nam chính han sung hun đau đến suýt rớt nước mắt con tiểu yêu nhân cơ hội thoát thân nó còn không quên nhìn nam chính với vẻ trêu tức han sung run nổi máu điên tao còn đang định nhường mày vì thấy mày dễ thương đấy anh bật người nhảy đến nhưng giờ tao nghiêm túc thật đây này con tiểu yêu vẫn là nhanh nhẹn bật người trốn thoát đôi mắt nam chính hơi híp lại hừm anh nhảy lên còn cao hơn con tiểu yêu làm nó bất ngờ Han Sung Jun cho nó thấy một màn lộn người 180 độ trên không điệu nghệ. Cánh tay anh vung ra sau, nam chính dồn lực vào nắm đấm. Tiểu yêu tinh nhận một cú lõm đầu giảm chiều cao, hệ thống nhảy ra, đòn bạo kích. Cái đầu tròn của tiểu yêu tinh đúng là lủng một lỗ đỏ ửng. Cơ thể nó vỡ vụn để lộ ra một sợi dây chuyền. Xin chúc mừng, bạn đã nhận được một vật phẩm có thứ hạng cao nhất có thể từ một hộp ngẫu nhiên. Ha Sung Jun bất ngờ, hở, hạng cao nhất á, vậy là vật phẩm hạng B rồi ha. Thông tin giới thiệu của vật phẩm hiện ra, dây chuyền sắt rèn hạng B, một dây chuyền bằng sắt có tâm huyết của một thợ rèn lành nghề đã làm việc với sắt cả đời. Các kỹ năng liên quan tới kim loại và đao kiếm sẽ hiệu quả thêm 7% khi đưa mana vào. Phước lành của thép sẽ được kích hoạt, cần phải cung cấp mana liên tục, tuy nhiên sẽ không có thời gian hồi kỹ năng. Han Sung Jun vươn tay cầm lấy sợi dây chuyền. Anh tự hỏi, một dây chuyền sắt rèn a, mana được đưa vào trong nó, thử xem qua xem nào. Hệ thống thông báo, hiệu quả phước lành của thép từ dây chuyền sắt rèn cấp B đã được kích hoạt làn da của bạn đã được thích nghi với thuộc tính có thể hấp thụ 10% sát thương từ tất cả đòn vật lý. Han Sung Jun trầm trồ ồ lên, nó làm tất cả kỹ năng liên quan đến đao kiếm tăng 7% và hấp thụ 10% sát thương vật lý. Thực ra nó còn tốt hơn hầu hết vật phẩm hạng A đấy chứ, một vật phẩm có tính gian lận vì có cả hiệu ứng tấn công lẫn phòng thủ. Anh đeo nó lên cổ, mình không trông chờ gì nhiều, nhưng có vẻ như mình trúng số cái vòng này rồi. Nhưng chỉ mấy giây sau anh đã phát hiện bất thường, ừ, hệ thống thông báo, bạn đã cạn kiệt mana, hiệu quả phước lành của thép từ của dây chuyền sắt rèn cấp B đã bị dừng kích hoạt. Han Sung Jun nhận xét, mình đoán là điểm trừ của cái này là tốn cực nhiều mana. Anh nhét dây chuyền vào trong áo, mình nên dùng nó vào những lúc khẩn cấp và tích lũy mana của mình cái đã. Giờ thì tiếp theo, mình có nên xem qua thiên phú bẩm sinh vừa tăng thêm một hạng không nhỉ? Hệ thống hỏi, bạn có muốn thách đấy tầng 7 của thí luyện không? Han Sung Jun hoang mang, hở, cái gì vậy? Mình chắc chắn là người thách đấu luôn được cho một lượng thời gian nhất định để nghỉ ngơi trong phòng chờ tiếp trước khi vào tầng tiếp theo của thí luyện cơ mà. Anh suy ngẫm, qua thí luyện nhanh hơn thì cũng không xấu với mình, nhưng cái này cũng có nghĩa là thời gian chờ cũng biến mất với người khác mà nhỉ. Hệ thống thông báo, bạn đã vào cộng đồng, độ khó, khó. Tinh linh của tháp hỏi, mọi người ơi, mọi người có biết là thời gian chờ biến mất rồi không? Han Sung Jun không bất ngờ, đúng như mình nghĩ, người khác cũng bị như vậy. Người thách đấu tên mỹ Admin trả lời, bà chậm vãi cả nổi. Nhưng tôi cũng chả thấy cái này quan trọng lắm. Tinh linh của tháp đáp, ủa, thấy nó cũng quan trọng mà ha, chả lẽ lại có vào cái lợi gì khi thí luyện sớm không à? tự tin lê vờ mắc nhắn cái này chỉ thích hợp với mấy người có thứ hạng cao thôi bọn mình thì khác biệt quái gì đâu quy mô tầm lục địa nhắn đồng ý cả hai tay đằng nào thì bọn mình cũng cần phải có đống ngày để chuẩn bị nữ cơ cũng chẳng có tí khác biệt nào đối với mấy đứa như mình đâu tinh linh của tháp trả lời đừng có công kích tôi coi nhưng tôi cũng đoán vậy cái này cũng chẳng quan trọng với tôi lắm dù sao có gì thì tôi chỉ cần về nhà là được han sung jun đọc một loạt câu trả lời của người thách đấu có vẻ như việc thời gian chờ biến mất cũng không có ý nghĩa gì với mọi người nhỉ nó cũng chả mang lại ích lợi gì cho người tiên phong nữa họ chỉ quan tâm đến việc về nhà thôi là bởi vì họ phần lớn đều là người thách đấu có thứ hạng và một điều anh có thể dễ dàng nhận thấy chính là bầu không khí cũng khác với tầng 6 nữa người thách đấu đào mỏ nhắn tôi thật sự dùng mình bởi tên khốn bán kỹ năng kháng cự đấy có vẻ như điểm có thể biến một người hoàn toàn bình thường trở thành sát nhân đấy nhỉ người chơi thợ săn lão luyện trả lời mấy tên khốn đó chắc hẳn đã sống sót và im lặng vì thấy tội lỗi rồi dù sao thì tầng 7 cũng là tầng chơi đơn mà bọn chúng có thể làm được gì chứ Han Sung Jun đồng tình với người này. Mấy tên giết người kia chắc hẳn đều im lặng hết rồi, bởi vì màn thí luyện tiếp theo cũng chỉ chơi solo thôi, nên không có lý do nào để bọn chúng rước chú ý vào người cả. Tâm trạng anh trùng xuống, mấy tên giết người chỉ coi mạng sống của đồng đội là công cụ kia chắc chắn là mục tiêu của mình, mình cần phải đề phòng mới được. Với lại, nắm đấm tay phải đập vào lòng bàn tay trái, mình nên luyện một kỹ năng mới không bị lay chuyển bởi bất cứ kỹ năng đa dạng nào khác. Giờ thì, xem xem kỹ năng chiêu hồn được tăng lên hạng D từ tầng 6 thôi nào, hệ thống mở ra, thiên phú bẩm sinh, Chiêu hồn hạng D, độ thành thạo 0%, hiệu quả cơ bản, có thể hấp thụ được linh hồn của kẻ đã chết để tăng cường hoặc củng cố chỉ số mana hoặc thứ có bản chất tương tự. Hiệu quả bổ sung 1, có khả năng tăng chỉ số vĩnh viễn phụ thuộc vào bản chất và thứ hạng của linh hồn. Hiệu quả bổ sung 2, có khả năng lưu trữ linh hồn phụ thuộc vào hạng kỹ năng của thiên phú. Hiệu quả bổ sung 3, có khả năng nhất định nhận được một kỹ năng liên kết với linh hồn khi hấp thụ. Hiệu quả bổ sung 4, có khả năng bảo vệ cơ thể bằng cách tiêu thụ linh hồn. Độ ảnh hưởng có thể được hấp thụ tỷ lệ thuận với lượng linh hồn đã sử dụng. Han Sung Jun nhận ra, có vẻ như hiệu quả cơ bản có chút thay đổi rồi. Trước kia nó chỉ tăng chỉ số cho mình thôi, nhưng giờ nó đã có thể thay đổi những thứ như mana của mình hoặc cho mình một khiên phòng thủ. Anh mở ra một cửa sổ trạng thái nữa, mà mình đã mong kỹ năng này có thể tăng độ hiệu quả của việc hấp thụ linh hồn cơ, nhưng có vẻ là không rồi. Tuy nhiên, mình vẫn cần một kỹ năng phòng thủ có thể bảo vệ cơ thể mình. Từ ô cửa sổ trạng thái thứ hai anh rút ra một thanh kiếm. Han Sung Jun tung thanh kiếm lên cao, thử xem khiên linh hồn tốt đến cỡ nào nào. Anh thẳng tắp giơ cánh tay sang bên thôi thì ngay cả khi tay mình có bị chặt đứt đi chăng nữa thì phòng chờ cũng có hiệu quả hồi phục mà nên là thanh kiếm xoay tròn trên khâu chung cánh tay của han sung jun nằm trên đường rơi của nó ngay khi lưỡi kiếm cắt mạnh vào tay anh thì một luồng sáng đỏ đã phát ra để tránh việc bị thương tổn các linh hồn đã hấp thụ sát thương linh hồn người chơi song di nóc đã được sử dụng số lượng linh hồn nắm giữ 3 trên ba mươi han sung jun nhìn vào nơi tấm khiên linh hồn được sử dụng tay còn lại của anh bắt lấy thanh kiếm ồ anh hài lòng tốt hơn mình đoán nhiều đấy nhìn số lượng linh hồn nắm giữ là ba trên ba mươi anh quyết định cứ giữ lại vài linh hồn cái đã để dùng phòng ngự thay vì hấp thu hết chúng han sung Jun mở ra xếp hạng thí luyện sau thách đầu giả đứng đầu lần lượt là thứ nhất kim sung hun danh 2 s trừ thứ hai Oh chun xe ốc danh s cộng thứ ba đổi biệt danh là gì danh s thứ tư thợ săn danh s trừ thứ năm công chúa u buồn danh a và thứ sáu là x danh a trừ han sung Jun thấy thứ hạng của bản thân hạng 4 à, có vẻ như mình bị xuống hạng rồi hơi thất vọng một tí nhưng không quan trọng lắm dù sao thì mọi thứ mình làm chỉ là đứng trong top 50 để được làm người tiên phong thôi. Anh rỗi eo rồi thở ra một hơi mạnh, đúng là khó chịu khi cứ xem cái này cái nọ trong phòng chờ bây giờ nhỉ, mình hẳn đang sắp hết thời gian rồi. Nên cứ đi vào thí luyện tiếp theo thôi. Thí luyện tầng 7 sẽ bắt đầu ngay lập tức, độ khó, khó, mục tiêu của tầng thí luyện tiếp theo là chứng tỏ bản thân. Thời gian còn lại 40 phút, điều kiện vượt qua thí luyện, qua 3 thí luyện trong thời gian được đưa ra, điều kiện thất bại của thí luyện, người thách đấu chết hoặc hết thời gian, phần thưởng khi vượt qua thí luyện, kỹ năng phong nhã như gió cấp A, trừng phạt nếu không qua thí luyện tử vong han sung run xuất trên trên một hành lang dài ừ anh nghi hoặc một hành làn ư lần này khác với những thí luyện lần trước à anh tiến về trước mình không cảm nhận được sự hiện diện nào cả đến mức gần như làm mình khó chịu bỗng nhiên phía trước mặt anh có luồng sáng tỏa ra luồng sáng ngày càng mãnh liệt khiến anh phải che lại mắt mình bạn đã đi vào khu vực thí luyện đầu tiên hãy chứng tỏ bản thân bằng cách vượt qua nỗi sợ hãi han sung run nhìn khung cảnh xung quanh ừ nơi này là nơi anh đang đứng là một nơi đầy cát tâm trạng anh trùng xuống mình biết ngay mà. Cuồng cắt phía trước đột nhiên biến to như có thứ gì bên trong nó đang đội lên. Han Sung Jun chắc chắn là con gô lửng cắt. Nơi này định làm mình trải qua bài hướng dẫn thí luyện nữa rồi. Hệ thống thông báo điều kiện vượt qua thí luyện. Qua ba thí luyện trong thời gian được đưa ra, thế có nghĩa là mình cần vượt lại ba thí luyện mà mình đã qua từ trước đến giờ. Thật tình thì giờ mình có thể chiến thắng con gô lửng cắt dễ dàng kể cả khi nhắm mắt. Nên đây là lý do họ muốn mình nhanh lên và đi vào tầng 8 à? Con gô lửng đã vươn lên cao bằng một ngôi nhà. Nó tiếp tục vươn lên cao hơn nữa. Han Sung Jun nhìn thấy con gô lần cao bằng cả tòa nhà trước mặt, nhưng à con gô lần này, thường hay to như này à. Cắt trên người con gô lần đổ xuống, nó trông to gấp 3 lần trước kia ấy. Bụi cát bay cuống đỉnh đầu nam chính, mồ hôi chảy dọc bên mặt anh rồi lướt qua nụ cười gượng gạo. Ha ha. Con gô lần nhấc cánh tay lực lưỡng của nó lên kéo theo vô số hạt cát chảy xuống. Nó bắt đầu phát động tấn công, Han Sung Jun rút ra kiếm và trang bị khiên, được rồi, phải thử thì mới biết được. Anh lao thẳng đến chỗ con gô lần cát, nắm đấm của nó lướt qua bên người anh. Han Sung Jun nhảy lên cánh tay của con gô lần rồi theo đó mà phóng lên. Anh nhảy lên đầu nó rồi bật người lên cao. Han Sung Jun nhìn xuống, lạ thật. Sao mình vẫn chưa tìm được nguyên hạch của con gô lần này nhỉ? Nó đã di chuyển phần nguyên hạc vào phá trong khi mà cơ thể nó trở nên lớn hơn sao? Gơ lưng các quay ngoắt đầu nhìn theo bóng dáng con mồi. Han Sung Jun giật mình, bàn tay khổng lồ của nó đánh úp về phía anh. Han Sung Jun bị nó tóm được. Nắm tay con gô lưng cắt siết chặt, một lượng lớn cắt từ bên trong chảy ra. Những đường kiếm từ bên trong lòng bàn tay nó liên tục cắt xẻ chẳng mấy chốc đã cắt ra một vụ nổ cát han sung run từ bên trong thoát ra anh đổi phương án tác chiến nếu cách này không được mình đành chém con gô lần cát này ra thành từng mảnh vậy han sung run lập tức di chuyển cắt vào người con gô lần cát những đường kiếm dứt khoát anh tung mình trượt trên cát rồi dừng lại cơ thể con gô lần nứt ra bởi các vết chém nhưng rất nhanh đám cát lại dính vào với nhau han sung Jun nhíu mày biết ngay mà nó chẳng khác gì dùng dao chém lên cát cả mình sẽ phải tìm và phá hủy nguyên hạc của con gô lần bằng một cách nào khác thôi anh nhận thấy sau khi ăn vài nhát chém thì con gô lừng cắt này đang phát điên điều đó lại làm nó càng cáu hơn có khốn nạn không cơ chứ nắm đấm của nó nện thật mạnh xuống đất xung lực mà nó tạo ra khiến đám cát bên dưới sụp xuống han sung jun nhận thấy gì đó không ổn hề hey. con gô lừng cắt nhấc lên một bên chân to lớn han sung jun lập tức phóng người đi khốn kiếp việc này không đơn giản chỉ là né đòn của con gô cả cơ thể nó mà va chạm với mặt đất thì áp lực ra xung quanh cũng quá lớn chân của con gô đã sắp sửa chạm đến bên dưới khi nó dồn lực dẫm mạnh xuống đã làm cho cả một phạm vi lớn rung chuyển. Han Sung Jun chỉ có thể liều mình mà chạy khỏi trung tâm của khu vực nơi rung chấn mạnh nhất. Đáng tiếc vẫn là không chạy thoát được đám cát đã đuổi đến sau lưng. Một cột cát bắn lên cao, cơ thể của Han Sung Jun bị lắp xuống. Côn gô lừng cát khiến cho một phạm vi rộng bị sụt xuống, cơ thể nó ở chính giữa cái hố cát đó. Đám cát chảy dọc từ trên cao xuống đáy hố để lộ ra cơ thể của Han Sung Jun. Máu nóng trong người anh sôi sục. Ha ha, hơi cáu rồi đó nha. Anh chống tay để cho đám cát trên người chảy xuống. Han Sung Jun nắm chắc lấy thanh kiếm của mình bay ra tư thế tấn công. Con go lưng vồ tới chỗ anh, Han Sung Jun lạnh lùng kích phát Tam Bộ Trảm. Kỹ năng Tam Bộ Trảm, độ thành thục 0%, hiệu ứng cơ bản, dùng mana để cường hóa lưỡi kiếm cho ban đòn tấn công, chi tiết hiệu ứng sau khi thi triển kỹ năng. Sát thương của lưỡi kiếm được tăng lên theo thứ tự là 1.5, 2, 2.5 lần sau mỗi đòn đánh, Han Sung Jun tung ra nhát chém đầu tiên. Cánh tay phải của con go lưng cắt rơi xuống, sau đó là cả cơ thể nó ào ào sụp đổ. Han Sung Jun hơi bất ngờ, mình đã có thể chém tan nó chỉ trong một đòn. Anh nhớ lại lần làm nhiệm vụ ở tầng 5, mình đã thấy hơi bực khi nhiệm vụ thí luyện của mình có thách đấu giả khác xâm nhập. Nhưng giờ mình lại thấy biết ơn tên khốn đó, nhờ hắn mà mình đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn. Anh phát hiện cơ thể con go lần đang hồi phục, con gô lần cát này có thể tái tạo cơ thể bằng đống cát, mình cần tiếp tục chém vỡ vụ nó cho đến khi tìm được nguyên hạch của nó thì thôi. Anh kiêu ngạo nói với nó, vậy nên ngươi cứ tiếp tục tái tạo đi, bởi vì ta sẽ chém, và chém, và ta sẽ không ngừng chém, đến khi ngươi nát vụn hoàn toàn cơ thể con gô lần cứ tan vỡ rồi tái tạo lặp đi lặp lại mồ hôi chảy dòng dòng trên mặt han sung Jun, đúng là một tên khốn kiên trì nguyên hạch của nó ở chỗ quái nào cơ chứ anh bóng dưỡng phát hiện chi tiết hề anh hỏi nó tiện thể thì mày trở nên nhỏ bé đáng yêu hơn từ khi nào thế con gô lần cứ người trên mặt nó dường như xuất hiện màu hồng nhạt ngại ngùng han sung Jun phân tích mình đoán là số lượng cát làm nên cơ thể của con gô lần được sử dụng như là một phần tài nguyên và số tài nguyên ấy không thể được lấy vô hạn từ môi trường xung quanh được Điều này lý giải tại sao con gô lần này lại bé đi. Nếu điều này là thật, anh lộ ra nụ cười biến thái. Này gô lần ơi, có muốn giảm cân với anh không nào? Con gô lưng này dường như biết nam chính không có ý tốt với nó. Hai bên sông vào nhau. Trước khi nắm đấm của nó chạm vào thì nam chính làm một cú xoay người. Anh tung ra cú đã sấm sét đá văng nắm đấm của nó đi. Han Sung Jun ngay sau đó đã tiếp tục tấn công. Những đường cắt của anh khiến cơ thể con gô lần bị chia thành nhiều mảnh. Những mảnh vỡ ấy ầm ầm rơi xuống. Con gô lần phát ra âm thanh gừ gừ khi nó tái tạo lại cơ thể thì đã trở thành phiên bản nhỏ hơn rất nhiều. Có thứ gì đó phát đỏ trên lưng nó, ánh mắt Han Sung Jun mở to, tìm thấy rồi. Nó nằm trên lưng con Golan, chém vào phần thân của nó cũng khá là khó bởi vì phần đó khá là cứng, điều này làm mình khá tốn sức, nhưng mà cuối cùng mình đã tìm thấy nguyên thạch của nó rồi. Anh ước lượng, mình vừa tốn khoảng 10 phút sau, giới hạn thời gian của thí luyện tầng 7 chỉ có 40 phút mà thôi, mình nhanh chóng xử lý việc này ngay thôi. Nắm đấm của con Golan tiếp cận ngay trước mặt anh, Han Sung Jun cúi người tránh đi anh liên tục tránh đòn tấn công của nó mày vừa trở nên nhanh nhẹn sau khi giảm cân đấy à khá là thú vị đấy tao cũng muốn chơi với mày lâu hơn nhưng mà han sung run tiếp cận nguyên thạch sau lưng nó tao không có thời gian anh dứt khoát đâm mạnh thanh kiếm vào trong nguyên hạch con gô lừng gầm lên chát chúa nguyên hạch trên lưng vỡ tan thành nhiều mảnh hệ thống thông báo bạn đã chứng tỏ rằng bạn có thể vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân thí luyện đầu tiên đã kết thúc đám cát ào ào chảy xuống nam chính thở phào nhẹ nhõm trên không trung xuất hiện ánh sáng không gian sau lưng anh bắt đầu thay đổi được lắm linh hồn của con golden anh vươn tay hấp thụ linh hồn của nó không gian phía sau sắp sửa nốt lấy anh han sung jun cố gắng bắt lấy linh hồn trước mặt hệ thống thông báo bạn đã trích xuất linh hồn thất bại anh rên rỉ adm phiền quá năng lực của mình bạn sẽ tiến vào khu vực của thử thách thứ hai ngay bây giờ chứng minh bạn đã vượt qua trí tuệ của mình han sung jun xuất hiện trong căn phòng rách nát hả à, nơi này là bên ngoài là đám lửa cháy hừng hừng không ngừng lan rộng những cái xác của đám óc làng óc từ thử thách ở tầng hai sao đúng như mình nghĩ thử thách này lấy từ những tầng trước. Han Sung Jun vén vải rèm đi ra, anh kinh ngạc dừng lại. Đối diện với anh là đám óc cao lớn khỏe mạnh vẫn còn sống. Anh nhận ra đám này, thợ săn ốc, ở tầng 2 mình đã phá hủy làng ốc. đây là chuyện sau đó sao? Thợ săn óc đặt tay lên xác của một con ốc. Nó khép lại đôi mắt của đồng loại còn đang trợn trừng, cả đám óc tỏa ra sắc khí ngùn ngụt. Con đứng đầu có vẻ là thủ lĩnh của đội thợ săn này, nó dẫn đến toàn thân run rẩy đôi mắt đỏ ao. Bỗng dưng trong mắt nó xuất hiện biến đổi, cả đàn óc gầm rú, hóa cuồng, một hiện tượng xảy ra khi bọn quái cực kỳ giận dữ. Han Sung Jun cảm thấy hơi đen, một con óc hóa cùng chẳng có con nào là danh e cả, mình xui thật đấy. Đám óc điên cuồng tấn công, mục tiêu của bọn chúng là kẻ con người ở đằng xa kia. Khí tức khủng bố từ ánh mắt của Han Sung Jun tỏa ra, nhưng mà nghĩ mới thấy, tụi mày không nên tỏ ra bi thương khi mất người nhà rõ như thế đâu. Kỹ năng tăng tốc tức thì đã được kích hoạt, kỹ năng ba vết rách đã được kích hoạt, giọng nói anh lạnh lẽo, ít nhất là trước mặt tao. Đầu gối con óc hiệu xuống, Cả đám thợ săn óc giờ chỉ còn lại duy nhất con thủ lĩnh với vết thương đầy mình. Ánh lửa dữ dội sau lưng, xác của đồng loại la liệt trên đất. Han Sung Jun hạ mắt tàn ác nói, "Sao, đau lắm nhỉ? Mày phải đứng nhìn người nhà mình chết mà." Con óc điên cuồng gầm thét, nó vùng dậy dùng cánh tay còn lại để tấn công. Han Sung Jun nghiêng người ra sau tránh đi, ánh mắt anh sắc lạnh. Đầu con óc chẳng mấy chốc mà đứt lìa dưới lưỡi kiếm của anh. Bạn đã chứng minh rằng bản thân đã vượt qua trí tuệ của mình, thử thách tầng hai kết thúc. Trên mặt Han Sung Jun xuất hiện biểu cảm vội vã mình không thể trì hoãn nữa. Anh thu thập đống linh hồn của bọn óc, cánh cổng sau lưng anh đã mở ra hút anh vào. Bạn đã hấp thụ linh hồn của thợ săn óc, năng lực tăng 6%, số lượng linh hồn sở hữu 19 trên 30, Han Sung Jun siết lại ngón tay, được lắm. Một loạt các thông báo vang lên, kỹ năng giao thợ săn cấp E cộng đã lên tới 100%, kỹ năng giao thợ săn đã lên cấp D trừ, kỹ năng tăng tốc tức thì hạng D đã lên tới 100%, kỹ năng tăng tốc tức thì đã lên cấp D cộng. Bạn sẽ tiến vào khu vực của thử thách thứ ba ngay bây giờ, chứng minh bạn đã vượt qua sự do dự của mình, Nam chính nghi hoặc, thử thách này lung tung đủ thứ vậy. Không gian xung quanh anh đã hoàn tất chuyển đổi. Đây là khu vực đuổi bắt ở tầng 6 sao? Anh nhìn xung quanh, thử thách trước là ở tầng 1 với tầng 2, nên mình còn tưởng chỗ này sẽ là tầng 3 chứ. Sau đó anh thở hắt ra, à, tòa tháp dùng cái thử thách ngu ngốc đó cho trí tuệ thì, đúng là ngu ngốc khi đòi hỏi logic từ cái tòa tháp này. Anh mở ra túi đồ, thuốc hồi máu cấp D trừ, thuốc hồi phục đặc biệt, khi uống vào sức bền và ma pháp sẽ tăng 20%. Sung run bật mở nắp bình, anh một hơi uống cạn bình thuốc, năng lượng trong người anh được bổ sung, khỏe hơn rồi. Hàn Sung Jun nhìn cái bình rỗng trên tay mình, anh nhanh nhẹn dứt khoát vứt nó xuống biển, làm tòa tháp ô nhiễm thôi. Ngay khi anh quay người đi thì một cột nước mạnh bắn lên sau lưng. Những viên gạch dùng làm đường đi bị đám nước bắn lên cao, chúng đang dần di chuyển đến chỗ của nam chính. Hàn Sung Jun hoang mang, mình ném có mỗi cái lọ thôi mà. Hiệu quả của áo choàng sát thủ cấp D đã được kích hoạt, tốc độ tăng 15%. Thời gian còn lại, 59 giây, Han Sung Jun phóng vụt về trước. Đến giờ thì mình đã hoàn thành mọi yêu cầu của các thử thách, vậy có nghĩa là để qua được thử thách này, mình phải tìm được viên gạch đuổi bắt màu đỏ. Đến lúc đó thì mình không được chạm vào nước. Mình sẽ di chuyển nhanh hơn nhiều, ít nhất thì nó sẽ không đuổi kịp mình. Anh tự tin, được lắm, với tốc độ này, viên gạch dưới chân anh bất ngờ bị nước bắn lên. Bạn đã chạm vào nước của thử thách, Han Sung Jun thốt lên, "Đờ mờ." Sức mạnh giảm 10, nhanh nhẹn giảm 10, sức bền giảm 10, thời gian phạt 2 phút 59 giây. Han Sung Jun trong lòng mắng to mình còn nghĩ gạch sẽ bay lên theo thứ tự chứ hậu quả khi nghĩ tòa tháp sẽ hoạt động theo logic đấy anh phát động tăng tông thức thì han sung run lấy viên gạch dưới chân làm điểm tựa rồi bật người phòng đi anh nhảy qua những viên gạch bị nước bắn lên cao nghĩ ta sẽ chết ở chỗ này sao khi có viên nào chắn đường anh sẽ trực tiếp bổ nó làm đôi rồi phóng qua giữa hai nửa của nó han sung run phát hiện ra viên gạch màu đỏ bên kia viên gạch đuổi bắt đỏ anh cắn răng lao tới cái thử thách phiền phức này sẽ nhanh kết thúc chứ mặt biển cuộn trào xoáy nước nó biến thành vòi rồng từ các hướng đánh về chỗ nam chính. Anh nhanh nhẹn tránh đi một cái vòi rồng đâm tới. giờ thì nó trực tiếp đi theo mình luôn. cái vòi rồng bám theo anh dai dẳng không buông. Han Sung Jun kích động chỉ một chút nữa thôi. cái vòi rồng bám sau lưng anh như một mũi khoan. Han Sung Jun giật mình liếc mắt về sau. lưng anh bị cái mũi khoan nước đâm mạnh đến còng cả người. cơ thể của Han Sung Jun bị nước bao lấy. a à, hiệu ứng độc nhất dây chuyền sắt rèn hạng B bảo hộ sắt đá đã kích hoạt. 10% tất cả các sát thương vật lý sẽ được hấp thụ. dây chuyền trước ngực anh sáng lên khiên linh hồn được hình thành phía sau lưng cột nước bị chặn lại linh hồn đã hấp thụ sát thương gây hại người dùng linh hồn thợ săn yêu tinh đã bị phá hủy khiên linh hồn đè ép khoan nước linh hồn thợ săn yêu tinh đã bị phá hủy han sung run nhìn phía dưới lưng mình chắc chắn đã bị ảnh hưởng bởi đòn này tấm khiên đã bảo vệ mình khỏi sát thương từ cú va chạm vừa rồi anh không chút trần chừ bật người nhảy ra xa trong khi xoáy nước bị tấm khiên giữ lại thì anh phải mau chóng chạy đến chỗ viên gạch đỏ những xoáy nước khác đuổi theo thời gian còn lại không giây. hiệu ứng độc nhất của áo choàng sát thủ đã kết thúc Han Sung run mắng, khốn kiếp, mình hết mana rồi, gia tốc tức thì cũng sẽ sớm kết thúc. Một quả cầu linh hồn xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Han Sung run không do dự nhét nó vào miệng. Hệ thống thông báo, sức mạnh phép thuật và năng lượng đã được bổ sung bởi sử dụng linh hồn thợ săn yêu tinh, nam chính cảm thấy thoải mái hơn, tốt lắm, sức mạnh đã trở lại. Đám khoa nước ầm ầm đuổi đến, Han Sung Du vận hết tốc độ. Viên gạch đỏ đã ở ngay trước mắt, một chút nữa. Viên gạch cuối cùng bị cột nước đẩy lên cao. Han Sung run sừng sốt, cột nước kia trực tiếp chặn lại con đường tiến bước của anh khốn kiếp anh liều lĩnh mình không biết có kịp không nữa han sung run liều mình phóng vào bên trong cột nước sau lưng anh là đám mũi khoan nước cả người han sung run bị nước bao phủ cơ thể anh được cột nước đẩy bắn lên cao hệ thống thông báo linh hồn thợ săn yêu tinh đã bị phá hủy đám mũi khoan vân mình đuổi theo vị trí bắn lên của anh trùng hợp ngay trên vị trí viên gạch đỏ han sung run mất kiểm soát từ trên không cắm đầu rơi xuống anh ngoác miệng hét lên thất thanh viên gạch đỏ cách anh ngày càng gần âm thanh va chạm mạnh cùng tiếng nứt vỡ vang lên đồng thời linh hồn thợ săn yêu tinh đã bị phá hủy linh hồn thợ săn yêu tinh đã bị phá hủy số linh hồn sở hữu 12 hai trên ba mươi khói nụi dần tản đi han sung hun nằm trong cái hố hình người rên rỉ ư anh giật mình mở to mắt mấy cái mũi khoan nước tập trung lại trên đầu anh nó ngo ngoe dục dịch tiến tới chỗ anh hệ thống thông báo bạn đã chứng minh bạn vượt qua được sự do sự thí luyện đã kết thúc mũi khoan nước dần mềm ra lượng lớn nước biển ảo ảo dội su u người nam chính toàn thân anh ướt nhẹp thí luyện khốn khiếp chọc giận mình đến tận cuối cùng. Một loạt các thông báo vang lên, chúc mừng, bạn đã hoàn thành 7 tầng tháp thí luyện, đã nhận được phần thưởng kỹ năng phong nhã như gió cấp A trừ, đã nhận được phần thưởng 15.000 điểm, nhận thêm phần thưởng, trang bị giày siêu tốc hạng C cộng đã được đưa vào túi đồ, hãy tiến đến đại sảnh, Han Sung Jun bước đến chỗ cánh cửa. Bạn đã tới đại sảnh, nam chính thở ra một hơi dài, thí luyện này, thật sự thì mình gần như đã thất bại. Anh cắm chặt môi dưới, ở mức này đã khó rồi, thí luyện tầng 8 không biết sẽ như thế nào, may mắn sẽ không tiếp diễn nếu mình không chuẩn bị tốt đại sảnh bỗng nhiên dung chuyển một nghìn người đã hoàn thành tầng bảy tháp thí luyện hệ thống bắt đầu mở rộng cửa hàng kỹ năng đã được khởi tạo một thí luyện trung gian đã được tạo điểm trở về đã có thể sử dụng hệ thống xâm chiếm xuyên tầng đã hoạt động han sun jun đọc một loạt các thông báo một cửa hàng kỹ năng điểm trở về và cả xâm chiếm xuyên tầng tất cả đều là thứ mình cần nhưng thứ quan trọng nhất là hệ thống thông báo bạn là thách đấu giả tiên phong ở tất cả các tầng hãy chọn hào quang của bạn nam chính chăm chú nhìn vào dòng thông báo cái này hào quang lợi ích có thể đạt được khi trở thành một tiên phong ở tất cả các tầng. Thách đấu giả có hào quang sẽ nhận đặc tính, kỹ năng và hiệu ứng, hãy lựa chọn cẩn thận, Han Sung Jun phân tích. Tháp thí luyện có đưa ra lời khuyên trước đây à? Có nghĩa là hào quang có ý nghĩa đặc biệt phía sau. Hệ thống hiển thị, hãy chọn hào quang, nguyên tắc, thợ săn, tu hành. Han Sung Jun đánh giá, vậy đây là hào quang à? Hừm, để xem mô tả trước đã. Nguyên tắc, hào quang thay đổi dựa theo thành tích cá nhân, nó giống loại phổ biến hơn là loại đặc biệt và có kết nối chặt chẽ với đặc tính nó sẽ tăng mạnh khả năng tiềm tàng như chiến đấu tăng trưởng hỗ trợ và sáng tạo quyền năng độc nhất kết hợp kỹ năng đây hiện là hào quang thích hợp nhất với thách đấu giả sung run anh bất ngờ ồ nó tác động lên tất cả khả năng cũng như đặc tính trên hết tháp thí luyện nói đây là hào quang phù hợp nhất với mình anh nhấn vào mục khác vậy các hào quang còn lại thì sao thợ săn hào quang ai cũng dùng được nó có kết nối sâu để cải thiện khả năng và kỹ năng thông qua hiệu quả hào quang thông thạo của khả năng và kỹ năng sẽ tăng nhanh chóng quyền năng độc nhất lên cấp đây là hào quang hơi phù hợp với thách đấu giả sung run nam chính nghiêng đầu hưm cái này cũng không quá tệ vậy cái cuối cùng tu hành hào quang bị ảnh hưởng lớn bởi tài năng và sự kiên trì bạn càng chăm chỉ bạn càng mạnh tuy nhiên nó yêu cầu thời gian và tài năng nếu bạn bất tài thì khả năng của bạn vô dụng quyền năng độc nhất con đường luyện tập han sung run đánh giá nó tệ quá anh quyết định hãy bỏ hào quang này và chọn giữa hai cái trước sau một hồi suy nghĩ anh đưa ra quyết định cái mình chọn là anh nhấn vào xác nhận bạn đã chọn nguyên tắc Thông qua hiệu ứng độc nhất của Hào Quang Nguyên Tắc, đặc tính sẽ bắt đầu tiến hóa, vầng hào quang xuất hiện sau người Han Sung Jun. Danh sách lựa chọn dựa vào khả năng hiện tại của thách đấu giả. Triệu hồi sư, sử dụng linh hồn đã hấp thụ, bạn có thể gọi lên xương khô bất tử mạnh mẽ. Ma kiếm sư, cả kiếm thuật và phép thuật sẽ tăng và bất cứ kỹ năng liên quan nào sẽ học nhanh hơn 3 lần. Sáng tạo sư, kỹ năng chế tạo vật phẩm tăng và bất cứ kỹ năng liên quan nào sẽ học nhanh hơn 3 lần. Han Sung Jun nghĩ, đây là hiệu quả của Hào Quang Nguyên Tắc. Anh nhấn xuống ngón tay, thật dễ để chọn ra hệ thống thông báo đặc tính vong linh thuật đã được thêm vào đặc tính của triệu hồi sư một số hiệu ứng đã điều chỉnh hiệu ứng phụ đã thêm vào quyền năng độc nhất kết hợp kỹ năng đã được tạo cửa sổ trạng thái hiển thị thông số hang sung run hào quang nguyên tắc sức mạnh 55, bền bỉ 51, tốc độ 56, phép thuật 43, phòng thủ 43, đặc tính triệu hồi sư cấp d quyền năng độc nhất kết hợp kỹ năng năng lượng mạnh mẽ tràn vào trước ngực nam chính cuối cùng mình đã có hào quang của riêng mình rồi anh nhấn vào giao diện cửa sổ trạng thái tiến hành quyền năng độc nhất kết hợp kỹ năng hiệu ứng bạn có thể kết hợp hai kỹ năng bất kỳ khi chọn hai kỹ năng khác bậc kỹ năng có bậc cao hơn sẽ là kỹ năng chính Han Sung run kích động mình có thể kết hợp hai kỹ năng vô dụng thành một kỹ năng mới điều này thật tuyệt vời mở bảng kỹ năng hãy chọn hai kỹ năng để kết hợp danh sách kỹ năng xuất hiện hồi phục cấp tốc hạng e cộng kháng đau cấp d kháng lửa cấp f uy áp kẻ yếu cấp f kỹ năng giao găm thợ săn chiến đấu không ngừng cấp f hiểu biết xạ thủ han sung jun trầm tư hùng mình nên chọn cái nào anh cẩn thận suy nghĩ kỹ năng không thường dùng cửa sổ trạng thái hiển thị bạn đã chọn hai kỹ năng uy áp kẻ yếu cấp f và chiến đấu không ngừng cấp f bạn có xác nhận kết hợp chúng không có không han sung jun nhấn lựa chọn tốt nó đang kết hợp hệ thống thông báo kỹ năng kết hợp thành công ánh sáng rực rỡ phát ra hệ thống thông báo một kỹ năng mới đã được tạo li treo hệ thống liên tiếp cập nhật những kỹ năng mới của sung jun kỹ năng công phá mạnh mẽ đã được chế tạo kỹ năng công phá mạnh mẽ độ thành thạo 0%, công dụng có thể xuyên phá bất cứ hạn chế hay cản trở nào tạo nên bởi kỹ năng hoặc năng lực bẩm sinh tuy nhiên cấp bậc mana của bạn phải cao hơn kẻ khống chế mới phát huy được hiệu quả nam chính tự hỏi ừm đây là thứ mình nhận được ư mình đã nghĩ nếu ăn may thì ít nhất mình sẽ có kỹ năng hạng e nhưng nó cho ra kỹ năng hạng d kỹ năng này thật điên rồ ha ha để thử một lần nữa vừa ấn vào bảng hệ thống một loạt thứ hay ho lại hiện ra mở danh sách kỹ năng của bạn vui lòng chọn kỹ năng bạn muốn kết hợp hiểu biết xạ thử kháng hỏa bạn đã chọn hai kỹ năng này đồng ý kết hợp chúng không Vừa chọn đồng ý, bảng hệ thống liền phát sáng, kỹ năng kết hợp thành công. Vẻ mặt Sung Run rất mong chờ, ồ, không biết lần này mình sẽ ra gì. Sau một hồi chờ đợi, kỹ năng mới đã được tiết lộ, kỹ năng đôi mắt cường hóa đã được tạo thành, độ thành thạo 0%. Công dụng có khả năng thấu thị kể cả trong môi trường bị cản trở, tầm nhìn cũng được cường hóa. Sung Run có chút hụt hẫng, lần này lại chỉ nâng lên một hạng. Hừm, chỉ có thế thôi ư? Kết quả của việc kết hợp khinh thường kẻ yếu và chiến đấu không ngừng khá tốt, vì mức độ tương hợp của chúng vậy có nghĩa hiểu biết xạ thủ và kháng lửa không tương hợp. Sung Jun nghĩ bụng, nhìn là biết chúng không hợp nhau. Mình đoán đây là lý do. Anh mệt mỏi nằm lên giường nghỉ thở dài. Hay với lại phần thưởng vinh quang khi liên tiếp trở thành người tiên phong, mình cảm thấy nó cứ lạ lạ. Có thật là nhờ sự chăm chỉ của mình, hay chỉ vì mình may mắn mà thôi? Càng nghĩ anh càng thấy khó hiểu. Sung Jun bật người ngồi dậy tự chấn an bản thân. Quên đi, giờ thì để xem phần thưởng đã. Phần thưởng lưu trữ của Sung Jun trong hệ thống bao gồm: phong nhã như gió, độ thành thạo 0%, công dụng tăng 10% tốc độ di chuyển như chính tuyên ngôn của tên kỹ năng hiệu ứng này có thể cộng dồn 7 lần khi đạt tối đa hiệu quả dồn thời gian hồi lại kỹ năng là một ngày sông run trầm trồ cảm thán toàn bộ tốc độ di chuyển tăng 10%, đỉnh thế mình có thể cộng dồn tới 7 lần vậy nghĩa là mình có thể gia tăng tốc độ lên đến 70%. và kỹ năng này không tốn mana có thể nói gần như phong nhã như gió không hề có điểm yếu ngoài phong nhã như gió anh còn nhận thêm một đôi giày đây là giày gia tốc tốc độ tấn công cộng 3%, tốc độ di chuyển cộng 5%, đôi giày được trang trí với đôi cánh nhỏ tạo nên từ ma thuật cơ khí chuyển động sẽ dần gia tăng đến khi đạt tới tốc độ nhất định nam chính bật cười thích thú mình thích việc toàn bộ phần thưởng tầng đều liên quan đến tốc độ xem hết phần thưởng sung run lại tiến vào cửa hàng kỹ năng danh sách kỹ năng anh có thể mua đang được hệ thống trình chiếu hoa đá bất động da quái vũ khí mê hoặc gia tốc tức thì cảm ứng mana khiên mana cường hóa tầm nhìn nam chính chán nản lầm nhầm không ngờ mấy kỹ năng bán trong cửa hàng lại dởm vậy và cũng khá đắt kỹ năng gia tốc tức thì tốn tám điểm đắt vãi nho nhưng mà mình cần kỹ năng liên quan đến ma thuật, vậy nên anh đã không chần chừ mà mua kỹ năng cảm ứng mana, kỹ năng này tốn của nam chính đến 15.000 điểm. Chưa dừng lại, Sung Jun còn mua thêm thêm kỹ năng kháng thép 12.000 điểm, cơ chế hoạt động của nó như sau. Cơ thể của bạn kháng lại một phần những ma pháp bên ngoài, nếu người dùng không có kỹ năng cảm ứng mana hiệu quả sẽ bị nhanh chóng sụt giảm. Nam chính nghĩ thầm, mình có kỹ năng này mình sẽ có thể phòng trước trường hợp bị ảnh hưởng bởi kỹ năng đồng tâm như trước đây. Nghĩ tới đây, đột nhiên kỹ năng cảm ứng mana được hệ thống kích hoạt, độ thành thạo 0%. Mana trong cơ thể bạn sẽ hình thành một chu vi xung quanh và nâng cao hiệu quả cảm ứng mana, cảm ứng mana đang được khắc vào cơ thể người sử dụng. Sung Jun nghiến chặt răng nhịn đau, cảm giác của anh lúc này như đang bị thiêu cháy. Toàn thân phát ra thứ ánh sáng đỏ trí rọi. Quá trình khắc diễn ra khá lâu, không những có hỏa khí mà còn có cả gió lộng. Sau khi đã khắc xong mana vào trong cơ thể, Song Jun đặt chân xuống giường lẩm nhẩm. Cơ thể mình thấy nhẹ nhàng, anh bất giác tiến về khoảng không trước mặt, đứng trầm ngâm một hồi lâu. Một lúc sau, Sung Jun giơ cao chân rồi dậm mạnh xuống đất để thử kỹ năng mới, cú đáp của anh đã làm rúng động gian phòng chờ bản thân sung jun cũng tỏ ra ngạc nhiên ô không lẽ sau khi học các kỹ năng đó nó cũng giúp cho gia tăng thể lực của mình mình đoán là đã mua được một món thời hệ thống gợi ý bạn có thể sử dụng từ linh để thức tỉnh một người chết ở gần đây vào thời điểm này cấp bậc của kẻ được thức tỉnh sẽ tỷ tỉ lệ với chất lượng và số lượng linh hồn sử dụng nam chính độc thoại mình khá tò mò về kỹ năng thức tỉnh người chết này nhưng thử dùng nó ở sân đấu sau vậy nói tới đây anh chống lạnh thở dài một hơi trong lòng suy tư bây giờ đã đến lúc quyết định có nên trực tiếp khiêu chiến thí luyện tiếp theo hay quay về trái đất? bên phía thợ săn Lee treo Won, anh ta đang đọc tin nhắn gửi đến bảng chiêu mộ nhóm cánh cổng nguy cấp xuất hiện tại quảng trường tưởng niệm đại thiên tai tìm một người đỡ đòn một trị liệu sư hạng D trở lên thợ săn đã chiêu mộ không bạn không có thành viên Lee treo Won lo lắng ra mặt than vãn trời ạ à, sao mình không thể tìm được thành viên nào đúng lúc đó nhóm của tên mập bước tới trước mặt anh ta tên mập lên tiếng Rô, vẫn đang tìm thành viên gia nhập hả sao cậu không sao cho chúng tôi giấy thông hành vào cổng giấy thông hành vào cổng sẽ bị thu hồi nếu cậu không tiến vào cổng trong thời gian nhất định đấy vậy sao cậu không kiếm chút tiền và giao nó ra nhỉ li treo gôn thầm nghĩ hắn ta lại tới đây nữa thật phiền phức anh ta nói với tên mập lúc trước tôi đã nói rồi tôi không có ý định giao nó tên mập cất ngang gắt gỏng thằng chết tiệt chật cậu nghĩ vì sao cậu vẫn không nhận được yêu cầu lập nhóm khi mà quanh đây đầy thợ săn chứ hay có vẻ như tôi lại phải làm người xấu để tôi nói thẳng cậu chỉ là hạng e ai lại muốn lập nhóm với một tên rác rưởi như cậu đám phía sau hùa theo nghe đau đấy nhưng anh ta nói đúng đột nhiên giọng nam chính vang lên khiến đám ỉ mạnh hiếp yếu kia ngưng cười cợt nhóm cậu vẫn còn chỗ chứ tất cả ánh mắt khi đó đều đổ dồn về phía sung jun anh giơ thẻ tên trước mặt lee cheo won giới thiệu tôi là han sung hun một thợ săn hạng c đã đủ tiêu chuẩn chưa lee treo won đứng dậy đáp à vâng tất nhiên rồi tên mập bị hớt tay trên cau mày nắm lấy vai nam chính tỏ thái độ này anh dai cậu không thấy mọi người đợi nãy giờ bộ cậu mù hả sung jun cười nhạt anh đáp trả tên mập nếu thấy bực thì anh đáng ra nên gia nhập nhóm của Lee Chao Won, tên mập bị chọc tức nổi điên lên, cái gì, mày muốn chết hả? Sung Jun liếc nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh nhắc nhở, à còn nữa, bỏ cái tay đó ra ngay, trước khi tao bẻ gãy nó. Tên mập cảm thấy da đầu tê dại, hắn toát mồ hôi hột nghĩ, khí tức của hắn sao lại mạnh thế, chẳng lẽ hắn cũng là hạng C giống mình. Mấy tên đàn em của mập tưởng bở, nhìn khí tức áp đảo kìa, không hổ là đại ca. Tên mập nhìn về phía bọn chúng ra hiệu, không phải tao, lũ ngu, nhưng hai tên đàn em lại không hiểu được suy nghĩ quy cái liếc mắt của hắn tên mập thu tay giả bộ, vì người của hiệp hội đang chờ nên tao bỏ qua lần này. Rồi hắn kéo hai tên đàn em ngu si của mình đi, còn không quên để lại câu thị uy, mày nên tự cảm thấy may mắn. Ly Cheolwon vào đầu, a, à, sao mới bắt đầu mà cậu đã? Han Sung run gọi, thợ săn Ly Cheolwon. Xem tình hình hiện tại thì có vẻ không ai muốn tham gia tổ đội này nữa đâu, chúng ta vào luôn nhé. Ly Cheolwon nhìn nam chính rồi chỉ vào mình với điệu bộ hoang mang hết sức, chỉ hai ta. Hai người bước vào bên trong hầm ngục, Ly Cheolwon cầm kiếm cảnh giác nhìn xung quanh không thể tin được là chúng ta thật sự vào. Han Sung Jun chấn an tinh thần của anh ta, đừng lo lắng, tôi có thể giải quyết phần lớn quái ở hầm ngục cấp D. Biểu cảm Lee Chao Won hơi sững sốt. Anh ta hỏi, cậu Han Sung Jun, hình như đây là lần đầu cậu tiến vào hầm ngục. Nam chính gật đầu, vâng, anh nói trong đầu, vì tháp thí luyện không phải hầm ngục. Lee Chao Won thẳng thắn, lời tiếp theo của tôi sẽ hơi bất lịch sự vì chúng ta vừa mới gặp mặt, nhưng giải quyết hầm ngục là một vấn đề mang tính sống con. Tôi nghĩ mình cần nói rõ điều này. Giữa thợ săn hạng E và thợ săn hạng C, cậu nghĩ bên nào có tỷ lệ chết cao hơn? Han Sung Jun chăm chú nghe anh ấy nói. Phần lớn đều nghĩ những thợ săn hạng thấp như hạng E sẽ dễ tử vong hơn, nhưng thực tế lại là các thợ săn hạng C. Bởi vì thợ săn hạng E biết rõ bản thân rất yếu, nên họ luôn cẩn thận quá mức. Trong khi những kẻ thuộc hạng C lại quá tự tin, vì lẽ đó mà tỷ lệ tử vong của họ thường cao hơn đó. Giống khi lái xe vậy, tỷ lệ gây tai nạn sẽ tăng nếu cậu quá tự tin. Anh ta lo lắng, hồng ngục nguy hiểm hơn cậu nghĩ nhiều. Mà giờ chúng ta vào đây trong khi không có người đỡ đòn hay trị liệu sư nên tôi càng lo hơn vì sự tự tin quá mức của cậu. Han Sung Jun không có chút bất mãn nào với suy nghĩ của anh ấy. Vâng, ừm, anh nói đúng. Lee Cheol Won đề nghị, "Tuy tôi chỉ là thợ săn hạng E nhưng có khá nhiều kinh nghiệm về hầm ngục, nên để tôi làm người dẫn đội nhé." Han Sung Jun nghĩ ngợi, dù mình muốn dẫn đội nhưng anh đáp ứng, "Được, cứ làm thế đi." Lee Cheol Won lịch sự cúi đầu, "Cảm ơn vì đã cân nhắc, xin cậu đừng buồn, đây đều là vì sự an toàn của cả hai chúng ta thôi. Giờ hai chúng ta xuất phát thôi." Han Sung Jun nghĩ, tạm thời cứ tin tưởng cậu ta vậy. Khi họ đi sâu vào bên trong hầm ngục thì cũng gặp được con quái đầu tiên, người thần lằn. Li Cheol lo lắng. Chúng nổi tiếng nhờ kỹ năng thông thạo vũ khí, không ổn rồi. Anh ta nói với Han Sung Jun, để tôi tới khiêu khích nó chú ý vào tôi, tôi muốn cậu nhắm vào sơ hở của nó. Han Sung Jun đồng ý, được. Anh tính toán, mình muốn xem cách giải quyết của các thợ săn giàu kinh nghiệm. Người thần lằn xông lên tấn công kẻ dám xâm nhập lãnh địa của nó. Li Cheol cũng hét to rồi chuẩn bị tấn công, nhưng thứ anh ta làm lại là đứng nguyên một chỗ rồi vung kiếm loạn xạ về trước con quái chắc là bị anh ta làm cho ngưng ác. han sung jun cũng một số khó hiểu lee cheol gun dùng bộ dáng nghiêm túc đứng một chỗ đâm kiếm mỗi lần vung chưa là anh ta lại hô lên ha ha han sung jun hoài nghi đừng nói là anh nhìn con quái cũng không tiến thêm bước nào họ đang đấu mắt nhé han sung jun bày ra biểu cảm chân chối mình có ba ngày thôi vì lần trở về trái đất này chỉ là tạm thời mình không muốn lãng phí thời gian vào một người thần lần gần cửa vào hầm ngục đâu lee treo gun chú ý thấy han sung jun đi lên phía trước anh nói để tôi hạ nó lee cheol ngăn lại khoan chờ đã nguy hiểm lắm han sung jun bật lên ra tốc tức thì phóng về con quái đường kiếm của anh nhanh như chớp xuất ra lee Chao won ngơ ngác à con người thần lần bị trên năm xẻ bảy rơi xuống đất han sung jun bày tỏ tôi xen vào vì đang vội nên mong anh thông cảm lee Chao won nuốt nước bọt a à, tôi hiểu tôi hiểu rồi như thế chắc cũng được han sung jun nói với anh ta và tôi có một đề nghị có thể nói ra chứ lee Chao won dùng sức gật mạnh đầu đương nhiên cậu có thể nói bất cứ điều gì han sung jun nghiêm túc tôi hy vọng có thể dẫn đội kể từ bây giờ càng đi sâu vào trong thì số lượng người thần lằn càng nhiều những con quái han sung run rít cũng tăng nhiều lên có hai con từ sau tấn công anh han sung run bật người nhảy lên khâu trung trước khi chúng kịp động đến anh anh đáp xuống lưng một người thần lằn rồi đâm mạnh thanh kiếm của mình xuống li treo quân nhìn anh dễ dàng xử lý đám quái thì trợn mắt há hốc mồm đây là cuộc tàn sát từ một phía han sung run nhanh chóng cắt phăng đầu của một con khác lưỡi kiếm sắc bén lướt qua đầu con người thần lần cuối cùng rơi xuống li treo quân không bỏ sót chi tiết nào thậm chí mình có thể đang được chứng kiến trận đấu của một siêu tân binh lưỡi kiếm rách một đường trước ngực của xác người thần lằn han sung Jun lấy từ trong đó ra một viên tinh hạch hệ thống giới thiệu lõi cấp đê trừ lõi mana lấy ra từ trái tim của ngô thần lằn rất có ích trong quá trình giả kim hoặc thủ công Nam chính để viên đã vào trong ba lô đã sắp đầy những viên đá khác cùng loại của li treo won li treo won có vẻ ủ rũ xin lỗi vì không thể giúp gì được ngoài mang đồ anh ta tính toán dựa trên số chiến lợi phẩm chúng ta có ở đây gần như không còn gì nữa han sung run đáp về chiến lợi phẩm một cái bóng từ sau lưng nam chính chĩa kiếm phóng đến ha sung jun chỉ hơi nghiêng đầu tránh đi mũi kiếm sắc bén anh không kiên nhẫn xoay người con người thần lằn bị anh đấm mạnh từ dưới cầm lên lực mạnh đến nỗi nó bị ấn đầu vào trên tường đá phần thân dưới thì treo lơ lửng ngoài không khí mấy viên đá chịu tác động là tả rơi xuống lee treo won tái mét mặt ôm đầu tránh đá rơi ạc ha sung jun đề nghị hãy bàn chuyện đó sau khi ra ngoài có thể sẽ nguy hiểm nếu chúng ta mất tập trung lee treo won bối rối xin lỗi Han Sung Jun vẩy máu dính ở trên tay đi, nhưng tất nhiên, tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ anh. Một loạt thông báo của hệ thống xuất hiện, bạn đã hấp thu linh hồn của người thần lằn độ thành thạo của bạn đã tăng lên 0,7%, bạn đã hấp thu linh hồn của người thần lằn. Độ thành thạo của bạn tăng lên 0,7%, các linh hồn không ngừng tràn vào miệng của nam chính, mình sẽ hấp thu linh hồn trong khi giả vờ ngáp. Anh nhận ra, 0,7% có vẻ giờ sẽ rất khó để tăng độ thành thạo với quái vật hạng D. Hai người đi tới một khu vực màu đỏ, chúng ta. Li Chao Gun kích động, thật sự đến được phòng boss chỉ với hai người han sung jun đánh giá ồ thì ra đây là cửa phòng bot đến được đây là điều lee chao won chưa bao giờ nghĩ đến mình không ngờ sẽ được khiêu chiến một con bot trong không giải quyết một nửa hầm ngục đã là thành công rồi anh ta nhìn người trước mặt nhưng với chàng trai này quét sạch toàn bộ hầm ngục hoàn toàn là điều có thể han sung jun quay lại nhìn lee chao won ừm tôi muốn vào phòng bot còn anh thì sao lee chao won nhanh chóng đáp đương nhiên nhưng cậu không nghỉ ngơi à han sung jun trả lời không tôi ổn hai người quyết định thế thì đi thôi cả hai nhìn thấy một con người thần lằn màu đỏ đang ngồi trên vương tọa của nó bọn họ nhìn thấy nó nhấc cơ thể to lớn đứng lên quả nhiên là vua thần lằn lee chao won hỏi cậu có kế hoạch gì không han sung jun căn dặn anh đợi ở đây lee chao won bối rối cái gì chờ đã cậu không có kế hoạch gì đó sao vua thần lằn cất tiếng hét chói tai rồi xông đến han sung jun hưng phấn nhìn nó sau đó nói không hẳn tuy là kích cỡ cơ thể có hơi to nhưng tốc độ di chuyển của con bot lại không hề chậm chạp chút nào điều này làm han sung jun hơi kinh ngạc Vua thần lằn nhanh chóng áp sát tấn công dồn dập Nam chính. Han Sung Jun trước tiên chỉ có thể né tránh tốc độ cực kỳ nhanh không hề hợp với thể hình của nó. Nhưng chỉ trong chớp mắt anh đã vòng ra sau lưng con quái. Anh đâm mạnh kiếm đến cũng không phải là mình không thể đuổi kịp được. Cái đuôi của con bot quật mạnh vào bụng của Han Sung Jun, cả người anh bắn mạnh ra xa rồi đập vào bức tường đá. Lee Cheol gôn ôm đầu sợ hãi. Cậu Han Sung Jun viên đá to bị chân giải đá ra. Hệ thống thông báo linh hồn đã hấp thụ sát thương của người dùng. Han Sung Jun chậm rãi bước ra anh cười âm u đúng vậy ít nhất cũng phải khó thế này để mình có thể dùng thử những kỹ năng mới một cách hẳn ho chứ li chao gôn tưởng anh chết rồi tí thì khóc ngất phù tôi cứ nghĩ cậu sắp chết con vua thần lần chăm chú quan sát kẻ con người to gan kia Han Sung jun tiếc nuối nhưng mà ghế của ngươi bị phá hỏng rồi nơi anh vừa đập vào chính là vương tọa của con bót sao mình lại thấy điều này như đang báo hiệu chuyện không may nhỉ con vua thần lần quả nhiên nổi giận nó ngẩng đầu gầm to khiến không khí xung quanh cũng phải dao động riêng xích ma thuật trói lấy tứ chi của hansung jun hệ thống nhắc nhở, kỹ năng di chuyển chậm đã được kích hoạt, tất cả chuyển động sẽ bị chậm lại 25%. Một lớp màng xanh xuất hiện chặn lại xiềng xích, kỹ năng công phá mạnh mẽ đã được kích hoạt. Xiềng xích trói buộc nam chính bị đánh bay, người chơi có gấp đôi năng lượng ma thuật mà người sử dụng kỹ năng di chuyển chậm có, tất cả ảnh hưởng lên chuyển động đã bị vô hiệu. Con vua thần lần thấy anh không sao thì nghi hoặc đến sừng sốt. Han Sung run ồ một tiếng, mình đã có chút không chắc chắn vì nó là kỹ năng tạo ra từ việc kết hợp. Nhưng, nó dùng khá ổn, con vua lẳng lằn dường như cảm nhận được kẻ con người kia không tầm thường chút nào đúng lúc này một tiếng kêu rên vang lên a à, li treo bị xiềng xích đè ép cơ thể của tôi không điều khiển được anh ta run run cầu cứu cậu han sung run giúp tôi với ánh mắt con vua thần lằn lập tức thay đổi han sung run phát hiện ý đồ của nó hả à, chờ đã đúng như dự đoán con vua thần lằn thay đổi mục tiêu sang li treo Won. han sung run gầm to này con thần lằn kia đối thủ của ngươi là ta mà vua thần lằn không quan tâm mấy lời anh nói mà hướng về phía ly treo Won rút vũ khí han sung jun thấy nó chỉ còn cách ly treo Won mấy bước chân chết tiệt mình ở xa quá anh bất giác nghĩ đến gì đó a à, đôi mắt anh lóe lên triệu hồi từ cõi chết mấy bộ xương khô xuất hiện chắn ngang giữa con bot và ly treo Won. bọn chúng gầm gừ tấn công con bot đáng tiếc là sức chiến đấu quá thấp bị vua thần lằn một đòn đánh nát han sung jun đã tính đến trường hợp này tất nhiên chúng không thể nào đủ sức nhưng trong một giây mà mình tạo ra đó hệ thống thông báo kỹ năng phong nhã như gió đã được cộng dồn tất cả chuyển động tăng tốc 60%, tiến độ cộng dồn kỹ năng hiện có 6 trên 7. cơ thể con vua thần lằn bị đường kiếm sắc bén cắt qua han sung run cắt nó thành nhiều mảnh mình cứu được anh ta rồi bót hầm ngục vua thần lằn đã bị đánh bại bót hầm ngục tiếp theo sẽ xuất hiện sau 14 ngày các chỉ số của bạn đã tăng vượt trội vì hấp thụ linh hồn của vua thần lằn sức mạnh đã tăng một điểm nhanh nhẹn tăng một điểm sức bền tăng một điểm sức mạnh đã tăng 4 điểm sức bền đã tăng 5 điểm bạn đã hấp thụ hết kỹ năng của vua thần lần kỹ năng linh nhãn cấp D trừ, thông thạo 0%, hiệu quả, trong trận đấu, bạn sẽ có thể nhìn thấy đòn tấn công vô hình của đối thủ. Tiếng áp dài vang lên, một thanh niên gương mặt chán trường lẩm bẩm, ngoài việc ba cánh cổng đã mở cùng lúc, không có gì đặc biệt xảy ra cả. Anh ta hỏi người đang đứng cạnh cánh cổng, "Này, không có gì đáng nói xảy ra, đúng chứ?" Người kia đáp, "Đúng vậy, không có gì cả thưa đội trưởng." Anh ta nghĩ, bình thường, khi đội thợ săn tiên phong rời khỏi sau khi công phá một phần cánh cổng, đội công phá của hiệp hội sẽ sớm đến sau đó và hoàn thành bằng cách đánh bại bot anh ta lầm bầm mình đến từ cùng hiệp hội đó mà tại sao đội mình không nhận được ủy thác nào chứ cái đội công phá tồi tệ đó mình ghen tị quá đi mất ánh mắt anh ta sáng rực lên nếu đội công phá quét sạch cánh cổng một lần duy nhất thì đội quản lý của mình sẽ nhận được tiền thưởng nhưng rồi anh ta ủ rũ điều đó chỉ khả thi nếu họ có một thợ săn hạng a nếu có một thợ săn cấp cao như thế ở đây thì thật là điên rồ Han Sung Jun và Lee Cheol Won từ trong cổng đi ra người cạnh giữ cổng thông báo đội tiên phong cổng thứ ba đã hoàn thành công phá và ra ngoài rồi đội trưởng quay đầu ra sau xong rồi sao? Anh ta ngạc nhiên, cái gì? Chỉ có hai người công phá hầm ngục này thôi, vậy chắc là họ ra ngoài sau khi quét xong một nửa. Ánh mắt anh ta mở to, hả? Cánh cổng đang dần chuyển màu, hả? Anh ta sừng sốt, việc màu cổng đang chuyển sang xám nghĩa là phong của bot đã công phá xong rồi, người này ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ hai người công phá. Anh ta thở hồn hển, có thật là việc công phá cánh cổng đã hoàn thành rồi không? Han Sung Jun nghi hoặc, xin lỗi, nhưng anh là ai mà lại hỏi tôi như vậy? Người này chỉnh lý lại trang phục, xin thứ lỗi cho sự sỗ sàng của tôi tôi là người chịu trách nhiệm cho cánh cổng bất ngờ xuất hiện ở công viên này đội trưởng đội quản lý thợ săn xin gujin lee chao won hỏi có phải anh đến đây để mua quyền sở hữu cánh cổng không xin Guzin xác nhận đúng vậy chúng tôi muốn đề nghị với hai người lee chao won bày tỏ vậy thì đó không phải chuyện tôi có thể quyết định xin ngẩn ra sao cơ anh ta giật mình khi nghe lee chao won nói thợ săn han sung jun đã công phá hầm ngục này một mình anh ta bối rối nếu cậu ấy làm hết một mình thì cậu ấy hẳn là thợ săn hạng a Han Sung Jun phủ nhận. Không phải, tôi là thợ săn hạng C, điều đó không quan trọng, vậy nên sao ta không đi vào vấn đề chính nhỉ? Anh muốn bao nhiêu cho quyền sở hữu cánh cổng? Han Sung Jun nghĩ, nếu mình tiết lộ mình đến từ tháp thí luyện thì chỉ phiền phức hơn thôi. Xin Jin Jin hắng giọng, hừm, nếu cậu muốn nói thẳng thì, đội quản lý cổng. Anh ta đưa ra một con số, muốn mua nó với giá 1,2 tỷ won. Han Sung Jun mở to mắt, 1 tỷ 2 ư, một chồng tài liệu cao ngất đặt mạnh xuống bàn. Cô gái thở mạnh, phù, mệt quá, sau khi quay về từ tòa tháp, mình đã làm việc không ngừng nghỉ. Người này là trưởng nhóm Lee Hazen, thuộc đội quản lý dành cho những thách đấu giả tháp thí luyện. Cô nghĩ đến tình cảnh mấy ngày nay, mình chắc chắn điều này sẽ mang lại một sự đổi mới cho hội đồng, cấp trên đã ra quyết định nên chuyện thành lớn như vậy. Lee Hazen mệt mỏi, mặc dù những thách đấu giả vẫn đang lẩn trốn, mình không nghĩ rằng tìm kiếm được họ lại khó khăn như vậy. Mình thậm chí còn không thể tuyển được 10 người, những người mình tuyển được đều là thách đấu giả đã chọn độ khó dễ trong tháp thí luyện, điều này là không đủ để làm hài lòng cấp trên của mình. Cô nhìn thành phố qua cửa kính, nghĩ mới nhớ tới, mình tự hỏi người đó đang làm cái gì? Một anh chàng mạnh đến mức sẽ không hoa khi nói rằng anh ta đã tự mình vượt qua tầng thứ tư, Han Sung Jun. Cô ảo não, lẽ ra mình nên đưa ra lời đề nghị với anh ta từ lần đó. Lee Jun nghe có tiếng điện thoại vang lên. Cô ấy lấy nó ra xem, ai gọi giờ này nhỉ? Cô kinh ngạc, ừ. Có một tin nhắn vừa gửi đến, Han Sung Jun, người mà cô gặp ở tầng 4, Lee Jun nếu cô đã trở lại, chúng ta có thể gặp nhau một chút không? Số dư tài khoản chính, tài khoản tiền gửi tiết kiệm 1 tỷ 291.600 won Han Sung Jun nhìn điện thao kỳ, mình đã kiếm được gần 1 tỷ ba, đúng như đang nằm mơ vậy. Anh thoải mái, quả là đã thật chứ, có nên mua nhà không nhỉ? Chiếc chuông nhỏ treo ở cửa vang lên, Lee Ha Jun đẩy cửa bước vào. Han Sung Jun vẫy tay, cô Lee Ha Jun, ở đây nè, Lee Ha Jun nhìn thấy anh, à, anh Sung Jun. Nhìn dáng vẻ của cô ấy Han Sung Jun không khỏi nghĩ, cô ấy đã chạy đến đây sao, anh mở lời, cô có thể dành chút thời gian của cô. Lee Ha Jun ngồi xuống đối diện anh lên anh, anh Sung Jun, anh thậm chí còn không trả lời điện thoại tôi nữa. Anh có biết tôi đã đợi tin nhắn của anh bao lâu không? Han Sung Jun ngại ngùng, tôi xin lỗi, về chuyện tin nhắn, tôi không có hứng thú với những thứ như thế, vì vậy có vẻ như tôi đã bỏ lỡ tin nhắn của cô. Lee Ha Jun tinh quái, vậy nên, hãy gọi cho tôi một ly cà phê và một chiếc bánh format, chốt nhé. Han Sung Jun thoải mái đồng ý, được thôi, tất nhiên rồi. Ly cà phê được đặt xuống bàn, Lee Ha Jun hỏi, anh đã ngừng leo tháp thí luyện chưa? Han Sung Jun đáp, không, tôi đang lên kế hoạch để tiếp tục lại, thật sự thì, tôi đã chủ động liên lạc với cô vì tôi có một việc muốn hỏi. Anh thẳng thắn, tôi cần vào một công hội, một nơi sẽ cho phép tôi tùy ý vào tòa tháp thí luyện và đột kích các hầm ngục. Điều kiện của tôi là: một, Quyền từ chối triệu tập từ công hội. 2. Hội không tham gia vào các hoạt động của tôi bên trong tòa tháp. 3. Quyền sử dụng hầm ngục của hội bất cứ khi nào tôi muốn. Có công hội nào có thể đồng ý với những điều kiện này không? Anh nhận ra, bầu không khí đã thay đổi, mình đã đưa ra yêu cầu quá cao sao? Li Hazen lên tiếng, anh sung run. Cô nghiêm túc, các điều kiện anh đã nêu tên là không thể thực hiện được, nếu anh nhìn nó từ quan điểm của công hội, họ sẽ không đạt được bất cứ điều gì từ anh cả. Han Sung Jun hơi thất vọng, tôi thấy, có vẻ như tôi đã yêu cầu quá nhiều. Lisa Dân bất ngờ đan ngón tay vào tay anh. Cô đưa ra lời mời, nhưng xin hãy tham gia công hội bạc trắng của tôi. Cô chân thành, tôi sẽ biến những điều kiện không thể của anh thành có thể. Han Sung Jun nằm trên nóc một chiếc xe buýt. Cảnh vật hai bên đường lướt qua, đột kích hầm ngục, bán vật phẩm và thậm chí tham gia công hội. Mình đã thực sự làm việc hiệu quả vào hôm qua, hay hay. Mặc dù để gia nhập công hội, mình còn một việc phải làm. Tự mình vượt hầm ngục hạng C, đó chính xác là điều Lee Ha -dân nói với anh, anh cần phải thực hiện được yêu cầu đó để cấp trên của tôi chấp nhận những yêu cầu của anh. Quyền tự do sử dụng hầm ngục của bang hội không thể được trao cho bất kỳ ai. Điều đó có nghĩa là chỉ một số ít người có thể thu được lợi ích từ hầm ngục của hội bạc trắng. Anh phải là một ngôi sao đang lên hoặc một thách đấu giả có thực lực mà công hội mong đợi rất nhiều. Han Sung Jun đã không do dự đáp lời, vui lòng chuẩn bị một hầm ngục hạng C để tôi tự mình vượt qua. Hai người đạt thành thống nhất, Lee Ha -dân khẳng định, tôi đảm bảo rằng anh không hối hận về quyết định của mình. Quận U Dông Bu no Giang, núi Chunbo, Han Sung Jun ngồi dậy, mình sẽ chạy từ đây đến đó để làm nóng người. Anh chống người chuẩn bị tư thế, sau một cú bật người anh phóng mình về trước. Người đứng bên đường chỉ cảm thấy có một cơn gió mạnh lướt qua, Ly Gia Dơn tiến đến cánh cổng hầm ngục. Cô chào hỏi nhân viên canh giữ, xin chào, tôi đến đây để đặt chỗ cho một cuộc đột kích vào hầm ngục này trong một giờ nữa. Người canh giữ nhận ra cô, à, cô là trưởng nhóm Ly Ha Dơn của bang hội bạc trắng đúng không nhỉ? Anh ta lịch sự, còn rất nhiều thời gian, vì vậy cô có thể ngồi dưới cái lều này nghỉ ngơi một chút. Li Ha -dân đáp, vâng, cảm ơn anh. Ha Sung Jun đúng lúc chạy đến, a, à, Li Ha -dân, cô đây rồi. Anh kìm phanh dừng lại, không khí sau lưng anh điên cuồng tràn tới. Ừ, cơn gió mạnh xuất quét qua suýt nữa thì làm bay cái lều nghỉ tạm. A, à. Ha Sung Jun ấy náy vội vàng sắp xếp lại bàn ghế. a, à, tôi xin lỗi, tôi chạy nhanh đến nỗi gây ra sóng xung kích. Li Ha -dân không biết phải nói gì. Nhân viên trông coi há hốc mồm chưa hồi thần. Li Ha -dân thầm kinh ngạc anh ta thật sự tạo ra một cơn gió mạnh như vậy chỉ bằng cách chạy thôi sao? Cô chào hỏi, anh đến sớm, Sung Jun. Thật ra là cô muốn hỏi, anh ta có thực sự là con người không vậy? Han Sung Jun biểu cảm như đang muốn nói, tôi không có gì để làm, vì vậy. Lee Ha Jeon dẫn anh đến trước cánh cổng, tôi đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, xin vui lòng cho tôi biết khi anh đã sẵn sàng. Han Sung Jun đáp, tôi không phiền nếu chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Lee Ha Jeon thông báo, vậy, chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc đột kích vào hầm ngục này để anh chứng minh khả năng của mình. Cả hai tiến vào bên trong, ừ một cánh đồng. Han Sung Jun can dặn, "Lee ha Jun, xin vui lòng báo cho tôi một tín hiệu ngay lập tức khi cô nghĩ rằng cô đang gặp nguy hiểm." Cô gái trả lời, "À, tôi ổn." Cô giải thích, "Tôi đang đeo một cổ vật mà công hội đã giao cho tôi, đó là vòng cổ của hoàng hậu cấp A. Nó là một vật phẩm có khả năng tạo lá chắn và mặc dù nó không mạnh lắm nhưng nó cũng có khả năng tàng hình. Bên cạnh đó, nếu quái vật chú ý đến tôi thì tôi có thể tự mình lần tránh. Tôi nghĩ vì vậy tôi nên tránh xa một chút." Han Sung Jun đồng tình, "Nghe tốt đấy." Anh tiến về phía trước, nhờ đó tôi sẽ có thể chiến đấu mà không phải lo lắng về cô. Hệ thống nhắc nhở, kỹ năng linh nhãn đã được kích hoạt, Han Sung Jun nhớ lại, đây có phải là kỹ năng mình hấp thụ từ thần lằn vương không nhỉ? Anh nhìn thấy có ba đường sáng đang tiến về phía mình. Ồ, oh, mình có thể cảm nhận được những kẻ thù vô hình, đây là sức mạnh của linh nhãn. Ba con quái phi nhanh về phía anh, ngay khi chúng kịp tiếp cận thì anh đã nhảy lên không trung tránh đi. Li Ha Jun kinh ngạc khi thấy đám quái, những con quái mang chất độc chết người trong hầm ngục hạng C. Cô hô to nhắc nhở, anh Sung Jun, cẩn thận, đây là một hầm ngục bất thường. Han Sung Jun bên này đã rút kiếm của mình ra tấn công đáp trả. Anh xử lý bọn chúng chỉ trong một nốt nhạc. Li Ha Jun ngây người, không thể nào, chuyện này không theo lẽ thường. Cô hưng phấn, mình biết mà, quyết định của mình không sai. Trong sự thán phục và thỏa mãn của Ha Jun, Sung Jun từ diệt hết con quái vật này đến con quái vật khác mà chẳng tốn chút sức lực nào. Sung Jun sử dụng thanh kiếm của mình múa những đường kiếm điêu liệu, lưỡi kiếm đến đâu sắc của quái vật đứt đôi đến nó. Đột nhiên khi cây kiếm lóe lên những tia sáng màu vàng lại khiến nam chính có chút bất ngờ bởi vì lôi thiểm được kích hoạt hiếm đến mức sung Jun quên mất rằng anh có sở hữu chúng một con quái vật lao đến định tấn công từ đằng sau sung Jun nhưng ngay lập tức bị sung Jun phát hiện ra nan chính bắt đầu với một cú đá xoáy thẳng vào mặt tiếp theo đó anh túm lấy cái đuôi như thần lằn của nó và kết cục là nó bị lôi như một món đồ chơi trên không trung sung Jun không muốn giày vào nó thêm nên dứt khoát đập mạnh nó xuống đất tiễn con quái về trầu trời xong xuôi sung Jun đứng hiên ngang quay mặt nhìn về phía sung Jun. anh nói tôi đã quét sạch chỗ này rồi cô ha cô có thể lại đây được rồi đó Mặc dù lúc trước đã từng chung nhóm với Sung Jun và tận mắt chứng kiến anh hạ Go Bin thế nhưng Ha Dơn vẫn không hết kinh ngạc. Cô đứng đó và mở to đôi mắt rồi nghĩ, không thể tin được anh ấy có thể hạ được phòng boss dưới một giờ đồng hồ, hơn nữa lại là chơi solo nữa chứ. Điều còn khiến mình ngạc nhiên hơn chính là đây là một hầm ngục bất thường. Quỷ độc tử là một loài quái vật mà bạn không thể xem nhẹ chúng được. Một con quỷ tộc là một trong những con quái vật mà các thợ săn cấp C thường được gợi ý để giết với một tổ đội, nhưng để mà có thể một mình đấu lại loài quái vậy như vậy dễ dàng. Ha Dơn nhìn Sung Jun và nghĩ, anh Ha Sung Jun sẽ còn phát triển hơn thế nữa. Đến một mức độ anh ấy không thể nào so sánh với bản thân anh ấy hiện tại nữa. Cùng lúc đó thông báo hiện lên, nhờ có việc tất cả những linh hồn được sở hữu đã được tiêu thụ, các chỉ số đã được tăng lên, sức mạnh đã được tăng lên 4 điểm, độ nhanh nhẹn đã được tăng lên 3 điểm, thể lực đã được tăng lên 4 điểm, sức mạnh ma thuật đã được tăng lên 6 điểm, sức bền đã được tăng lên 7 điểm. Sung Jun lúc này liền suy nghĩ, nếu nó chỉ ở tầm dạng cấp độ này thôi, con boss sẽ không quá gây nguy hiểm cho mình. Anh quyết định hành động tiếp theo và thông báo, giờ tôi sẽ vào phòng của con bot đây vừa bước vào bên trong một khung cảnh u ám chết chóc bao trùm lấy hộ trong đây chỉ có tiếng gió rít và những vách đá cao chót vót đi được một lúc Ha dơn đứng lại cô ngước lên nhìn và nói cảm giác có hơi lạ không đời nào chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của một con quái vật tới mức này nói xong cô lại bước theo Sung Jun bất ngờ khi hai người họ đang đi thì có một vật gì đó màu xanh lam đang rớt xuống ngay đầu hai người bọn họ cả Sung Jun và Ha dơn đều bị giật mình ngay lập tức Sung Jun nhận ra đó là gì Quả không sai, một con quái vật đã xuất hiện nhảy bổ vào người Sung Jun và Ha dơn May thay, Sung Jun thân thể nhanh nhẹn đã bế được Ha thoát hiểm trong phút chót. Nhìn thấy mình đang trong vòng tay của Sung Jun, khiến cho Ha cảm thấy nóng hết cả mặt. Còn đằng sau con quái vật kia vẫn bám theo sát nút, nó đang chuẩn bị hạ họng ra trong miệng tích lũy một nguồn năng lượng. Sau đó, con quái liền nhả một đòn tốn công hai người Sung Jun và Ha Hazen Ha -Zoon đã quan sát thấy cô hốt hoảng la lên, anh Sung Jun phía sau kìa. Việc gì khó đã có Sung Jun lo. Sung Jun ôm Ha bật nhảy lên cao thoát được đòn tấn công của quái vật. Sung Jun đáp đất trên một mỏm đá, anh nói với Ha việc này khá là nguy hiểm, vậy nên tôi mong cô hiểu rằng tôi phải di chuyển chúng ta sang một vị trí khác mà không có sự tán thành của cô. Ha liền đáp, không, tôi nợ anh. Sung Jun nghe thấy thế liền bảo, vậy thì tôi sẽ đi và xử lý thứ này. Ha lập tức đồng ý và hỏi, anh có muốn tôi sử dụng một kỹ năng tăng cường không? Chúng ta có thể xác nhận kỹ năng vào lúc khác. Thế nhưng Sung Jun đáp lại đúng một từ không sau đó chuẩn bị nhảy xuống phía dưới. Trước khi rời đi cũng nói thêm rằng tôi chỉ cần một lúc thôi thế là sung Jun dứt khoát nhảy xuống bên dưới vừa đáp xuống anh đã đối mặt ngay với con quái vật quái vật nhìn thấy sung run liền thể hiện sự thèm khát còn sung run thì đã chuẩn bị sẵn sàng một đòn để đối phó với con quái vật này anh vào thế chuẩn bị sau đó hệ thống thông báo kỹ năng gia tốc tức thì được kích hoạt nhờ có hiệu ứng độc quyền của ủng hộ tốc độ c cộng gia tốc tạm thời đã được tăng cường kỹ năng phong nhã như gió đã được kích hoạt mọi tốc độ chuyển động đã được tăng lên 70%, tiến trình xếp chồng kỹ năng hiện tại là 7 trên bảy sung run và quái vật đứng đối diện nhau ở một cự ly rất gần không chờ đợi thêm phút giây nào nữa sung dung sử dụng kỹ năng và hừng hực lao đến chỗ quái vật con quái vật còn chưa kịp làm gì đã thấy sung dung vụt qua người mình ánh mắt nó tỏ ra vô cùng tức giận thét lên những tiếng gầm hù dọa sung dung ngứa tai ngứa mắt liền dùng tam bộ chảm phệt cho con quái vật liên tục vào người khiến nó đau đớn mà thét lên trong tuyệt vọng dây sau từng phần từng phần trên cơ thể của quái vật rơi xuống như lá rụng mùa thu nó bị kết liễu nhanh chóng chỉ trong vòng một nốt nhạc còn nam chính thì lừng lững bước đi một cách ngầu bá cháy bọ chết hoàn thành xong thông báo cũng ghi nhận bót hầm ngục lam hỏa hủy diệt ố ma đã bị tiêu diệt hầm ngục sẽ bị khóa lại sau 3 giờ. Ha Dơn toát mồ hôi nhưng nhìn thấy những gì vừa xảy ra cô thích thú phá lên cười. Cô tự nói với bản thân rằng giờ mình bối rối không biết ai mới là con quái vật đấy. Còn Sung Jun đứng dưới thì phải dùng tay che chắn lấy đầu của mình vì cơn mưa thịt do mình tạo ra. Anh lẩm bẩm, hình như mình cắt nó ra thành nhiều mảnh quá rồi sao? Kết thúc Sung Jun và Ha Dơn bước ra khỏi cánh cổng. Vừa ra đến nơi Ha Dơn liền nói, Vu, tôi không nghĩ anh lại có thể dẹp một hầm ngục kiểu này nhanh đến mức vật đó anh đã vượt qua bài kiểm tra và giờ anh có thể sử dụng những hầm ngục thuộc quyền sở hữu của hội bạc trắng hội của chúng ta không ngu ngốc đến mức bỏ qua một người như anh sung jun đây sung jun nghe thấy thế thì trong lòng ồ lên một tiếng sau đó nói được vậy thì tốt quá ha dương quay mặt đi và nói tiếp dù đây là một chủ đề khác cơ mà khi anh được gọi đến tòa tháp thí luyện độ khó mà anh chọn là không quá quan trọng đối với những người đã đạt được số điểm tốt trong bài thử thách dễ những thử thách tiếp theo của hộ sẽ dần trở nên khó hơn và ngược lại những người mà chọn cấp độ khó nia Yisu điểm số của bạn chưa được tốt bạn có thể chuyển sang cấp độ dễ. Ha -dân ngoảnh lại đánh ánh mắt mình nhìn Sung Jun rồi nói tiếp, khi anh tham gia vào những quy tắc ấy, việc mà anh đã có được sự tăng trưởng vô lý ấy, mặc cho xếp hạng của anh nằm trong top 50 của tòa tháp, có nghĩa rằng độ khó của anh sẽ có thể là chết người. Nghe đến đây thì mặt của Sung Jun có chút nghiêm trọng. Thế nhưng câu sau Ha -dân nói, vậy nên sẽ tốt hơn nếu anh như anh cẩn thận hơn một chút. Tôi muốn đi dung anh và thấy được sự phát triển của anh qua từng năm tháng. Mấy lời nói này của Ha -dân đã khiến cho Sung Jun bị bất ngờ, Mặt anh đỏ ửng lên như quả cà chua, mái tóc để bay theo làn gió. Trải qua một ngày dài, buổi tối hôm đó Sung Jun lại ngồi một mình trên nóc một tòa nhà cao tầng. Nam chính ngồi cắn miếng táo lai nhai trong khi thông báo phát lên, "Bạn sẽ được trở lại tòa tháp thí luyện trong 5 phút." Sung Jun nói, "Mình thực sự khá là bận bụi trong 3 ngày vừa qua." Sung Jun ngước khuôn mặt mình lên trên hít lấy khí trời và anh nghĩ, "Nhưng nhờ có nó, những chỉ số của mình đã tăng lên khá nhiều và đồng thời mình cũng đã ít nhiều lấy lại thêm được sự tự tin." Trầm ngâm suy tư được một hồi thì cũng đến giờ, hệ thống thông báo bây giờ bạn sẽ được trở lại tháp thí luyện vẻ mặt sung Jun vô cùng hào hứng khi bản thân chuẩn bị quay lại tòa tháp vừa quay lại mà hình đã hiển thị câu hỏi bạn có chấp nhận thí luyện tầng số 8 này không không trần trừ sung Jun xác nhận có màn hình lại hiển thị xin hãy chọn ngã rẽ của thí luyện gồm phiên mã chiến đấu và đột kích lúc này sung Jun sực nhớ ra nó có nói rằng sẽ có một hệ thống ngã rẽ và anh quyết định chọn chiến đấu nam chính nghĩ nếu như mình muốn tăng độ chính xác cho thuật chiêu hồn của mình mình cần phải chọn lựa chọn chiến đấu hệ thống xác nhận kẻ thách thức Han Sung Jun đã chọn chú trọng vào chiến đấu trong tất cả những thí luyện cá nhân và thông báo cho Sung Jun biết rằng anh sẽ không thể thay đổi lựa chọn sau khi đã chọn chúng. Thay thế Sung Jun thầm nghĩ, à thì mình cũng đâu có định đổi đâu. Trên màn hình sau đó hiển thị một thông tin gì đó khiến cho Sung Jun có chút bất ngờ. Thì ra nội dung là kẻ thách thức Han Sung Jun có khả năng tiên phong. Một cuộc trò chuyện đối mặt với một người quản lý bắt đầu. Hiện đang tìm một người quản lý chuyên về chiến đấu. Sung Jun tự hỏi, một quản lý sao? Rất nhanh chóng hệ thống đã hoàn thành tìm kiếm. Nó thông báo. Một cuộc trò chuyện với người quản lý, huyết thuyết bạo vương, một người có chuyên môn về chiến đấu sẽ được bắt đầu. Không để Sung Jun đợi lâu, anh liền được chuyển đến một không gian khác. Khi mở mắt ra, anh thấy mình đang đứng tại một nơi toàn màu trắng của tuyết với những thanh kiếm được đâm thẳng xuống đất. Trong lúc Sung Jun còn đoán giải đoán non, thì thông báo cho anh biết rằng, bạn đã tiến vào thế giới của thiết huyết. Biết mình đang ở thế giới của thiết huyết khiến cho Sung Jun có chút bất ngờ. Cảm giác của đôi mắt mà Sung Jun cảm nhận được lúc này không thể ngờ nổi. Thì ra kỹ năng con mắt sự thật đã được kích hoạt thế giới thiết huyết là một nơi đặc biệt mà quản trị viên huyết thuyết bạo vương sống những người không mời sẽ không được bước vào nghe thấy thế thì sung jun nở một nụ cười thích thú ồ cũng có những điều như thế này à nhưng lúc sau hệ thống lại báo rằng quản trị viên huyết thuyết bạo vương cảm thấy bị xúc phạm bởi sự tìm kiếm của người nào đó sung jun tỏ ra khó hiểu anh tự hỏi một quản trị viên cũng có thể truyền đạt cảm xúc thông qua tin nhắn sao bỗng nhiên một thanh kiếm từ đâu đưa đến khiến cho sung jun có chút bất ngờ Giải thích về điều này là do quản trị viên huyết thuyết bạo vương đang nói Sung Jun hãy ngừng làm theo những việc vô ích và đê theo thanh kiếm. Mặc dù không hiểu lắm nhưng Sung Jun vẫn quyết định đi theo thanh kiếm đó. Đi được một đoạn khá xa thì cũng đã đến được một nơi. Sung Jun nở phiêu một cái. Anh ngước mắt lên nhìn thì thấy trước mắt là một căn nhà với kỳ lạ. Sung Jun hé không ngần ngại mở cửa ra, thông báo lại hiện lên. Quản trị viên huyết thuyết bạo vương đang nhìn bạn. Khi bước vào bên trong Sung Jun vô cùng kinh ngạc. Bởi huyết thuyết bạo vương đó chính là một cô gái với bộ áo giáp như Aizen cô ta ngồi chễm chệ trên ghế và nói ngươi cuối cùng cũng tới rồi hoan nghênh ngươi tiên phòng cô ra giới thiệu ta là quản trị viên chịu trách nhiệm hội đàm với ngươi huyết thuyết bạo vương điều đầu tiên mà sung jun cảm nhận được từ cô gái này đó chính là cô ấy không ngờ lại đẹp như vậy nhưng thực tế cô ấy lại là quản trị viên của tháp thị luyện đang trầm tư suy nghĩ thì huyết thuyết bạo vương tiến sát lại gần sung jun từ bao giờ cô ta ghét sát vào mặt của sung jun khiến cho anh trai trẻ hoang mang sung jun tự hỏi khi nào mà cô ấy mình chưa rời mắt khỏi cô ta lần nào mà Huyết Thiết Bạo vương tay với một chiếc bình sứ trên kệ gần đầu sung run, miệng thì nói nói, ta đang tự hỏi ngươi là dạng quái vật nào, nhưng ngươi cũng trông bình thường thôi. Sung run liền hỏi, cô biết tôi à? Cô ta đáp, dĩ nhiên, những trận chiến của ngươi để lại cho ta khá nhiều ấn tượng. Sung run lại hỏi tiếp, cô đã xem các lần vượt tháp thí luyện của tôi cho đến bây giờ sao? Trả lời Sung run cô ta nói, ta chỉ biết kết quả, sau cùng là quan sát các thử thách dưới tầng 8 là điều không thể nào. Nghe đến đây một câu hỏi hiện lên trong đầu của Sung Dung, một quản trị viên như cô ta cũng không thể quan sát được sao? Huyết Thiết Bạo Vương cầm ly rượu trên tay lắc nó một cách rất sành điệu, vừa làm vừa nói, nhìn biểu hiện của ngươi, chắc ngươi cũng hiểu rõ điều gì rồi, quản trị viên cũng không phải toàn năng như thần đâu, chúng ta không thống trị tòa tháp. Sung Jun hỏi, vậy cô là gì? Nhấp một ngụm, Huyết Thiết Bạo Vương nói, thay vào đó, quản trị viên cũng chỉ là thuộc hạ của tòa tháp, nên ngươi cũng không cần phải sợ. Khi nào ta còn cấp dưới của tòa tháp, ta không thể làm hại ngươi. Cô ta liếc mắt về phía Sung Jun và nói tiếp, hãy bỏ chuyện nhỏ này qua một bên đi, có một cuộc đàm cá nhân là một lợi ích dành cho ngươi nếu ngươi tò mò về điều gì thì cứ hỏi những điều ngươi muốn biết. Sung Jun lại nghĩ về một lợi ích, mình chắc chắn không thấy sự thù địch nào từ cô ấy. Vậy nên Sung Jun hỏi Huyết Thuyết Bạo Vương, vậy thì tôi có thể biết cuộc hội đàm cá nhân này là gì không? Huyết Thuyết Bạo Vương liền giải thích, một cuộc hội đàm cá nhân như ta đã nói, là một lợi ích dành cho những người tiên phong, ngươi có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào với quản trị viên và nhận được lời giải đáp mà không cần đến phiếu câu hỏi. Sung Jun liền hỏi luôn, vậy thì ở tầng 5, tôi suýt bị giết bởi thách đấu giả đến từ thế giới khác, sao hắn ta lại đến được tầng của tôi? Hắn ta có thể xâm nhập được bất kỳ tầng nào à? Nghe thấy Sung Jun hỏi vậy, cô gái quản trị viên à một tiếng rồi cười nói, Chà, không có lý do nào đặc biệt cả. Khi ngươi xâm nhập vào tầng của thế giới khác, ngươi không chỉ có thể lấy phần thưởng từ đó, mà còn có thể nhận được một lợi ích tốt hơn. Thách đấu của thế giới khác thường là kẻ đã trong tòa tháp hàng chục năm. Bởi vì vậy, một khi người nào đó đánh bại họ, sẽ nhận được phần thưởng lớn và tòa tháp của thế giới này sẽ có một ngày hợp nhất với tòa tháp của thế giới khác. Sung Jun tỏ ra khá bất ngờ, anh hỏi lại, ý cô là vậy sao? Như nhận lại câu trả lời. Ý ta là vậy đó. Sau 20 tầng, sẽ có nhiều thí luyện kết hợp thay vì các thí luyện đơn lẻ. Quy trình thí luyện chiều không gian trái đất sẽ xâm nhập từ chiều không gian khác nhiều lần và liên tiếp, có nghĩa là ngươi sẽ gặp những thách đấu giả đến từ thế giới khác, huyết thuyết bạo vương nói cho Sung Jun hiểu. Sung Jun lập tức suy nghĩ trong đầu, có nghĩa là bọn họ đang cố gắng sớm để hạ các đối thủ tương lai. Huyết thuyết bạo vương đặt ly rượu đã cạn xuống bàn hỏi, đó là tất cả những gì ngươi muốn biết à? Nhưng không Sung Jun vẫn muốn hỏi câu cuối. Với vẻ mặt rất nghiêm trọng anh hỏi, cái gì là tháp thí luyện? Câu hỏi này làm cho một quản lý như huyết thuyết bạo vương đây phải ồ lên một tiếng, rồi cô ta đáp lại Sung Jun rằng, ta cũng muốn biết điều đó. Sung Jun tiếp tục hỏi, cô là một quản trị viên cũng không biết sao. Huyết thuyết bạo vương cô ta im lặng khoảng chừng vài giây rồi trả lời Sung Jun. Quản trị viên cũng là là thách đấu giả, những người đã chết sau tầng 14 có được đặc quyền hồi sinh và trở thành quản trị viên. Không những thế cô ta còn kể lại rằng, trước đây, ta cũng muốn leo lên đỉnh tòa tháp, nhưng không thể, không chỉ ta, mà tất cả các quản trị viên đã chết đều không leo tới đỉnh đó là vì sao chúng ta thành quản trị viên. Sung Jun nghe thấy vậy thì nắm chặt bàn tay lại giọng thất vọng nói, vậy ban đầu những quản trị viên đều là những thách đấu giả bình thường sao? Tôi đã mong chờ để tìm hiểu về đỉnh của tòa tháp. Nghe đến đây đột nhiên quản trị viên cô ta lườm Sung Jun một cái, sau đó dùng sức mạnh khiến cho anh bay dính vào tường. Với sự khó chịu và tức giận trên khuôn mặt cô ta tiến lại gần Sung Jun và nghiêm giọng nói, đỉnh tháo không phải là thứ mà ngươi có thể nói nhẹ nhàng đến vậy. Nghe thấy thế mặt Sung Jun vẫn tỉnh bơ, anh nhìn vào mặt quản trị viên mà không nói gì quản trị viên nhếch miệng cười rồi nói ngươi không ngạc nhiên chút nào, ngươi không sợ hãi sao? Mặt sung jun tối sầm lại rồi nói cô đã nói cuộc hội đàm này là một lợi ích, tôi lại không cảm thấy bất kỳ ý định giết người nào từ cô. sung jun bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình, tay anh ấy cào vào tường cùng với giọng nói đanh thép. bên cạnh đó tôi sẽ không dễ dàng bị cô tấn công vậy đâu. sung jun đáp xuống không để cho cô à kia kiểm soát bản thân mình như thú cưng vậy được. trong điệu bộ của sung jun vô cùng nghiêm túc, tay thì lăm lăm cầm kiếm như thể muốn nhào vào đánh nhau. huyết thiết bạo vương có chút bất ngờ đứng ngây người nhìn sung Jun. lúc sau cô ta phá lên cười làm vang cả căn nhà thì ra lý do mà cô ta phấn khích như vậy là do đây là lần đầu tiên cô ta thấy một người phá nhà của quản trị viên huyết thuyết bạo vương nói thêm tuy nhiên điều này đã thuyết phục ta cách đấu giả han sung Jun. thậm chí cô ta còn bảo với sung Jun, ta muốn đề nghị khế ước sư đồ với ngươi sung Jun nghe xong mà ngơ ngác không biết nói gì đột nhiên hệ thống thông báo bạn đang bước vào sảnh của tầng 8. lúc sau sung Jun đã nằm trên một chiếc giường khi nam chính mở mắt ra liền bật dậy anh ngồi trước màn hình và thấy hiển thị cửa hàng độc quyền. Về cửa hàng độc quyền của kẻ lập khế ước, SB tương ứng 1000, phân loại kỹ năng, phân loại khả dụng, phân loại vật phẩm, kẻ lập khế ước là huyết thuyết bạo vương. Thấy thế Sung Jun ồ lên một tiếng, mình thực sự đã ký thế ước với một quản trị viên. Huyết thuyết bạo vương nói rằng ta không thể bỏ lỡ một kẻ thách lão luyện có lòng can đảm. Hệ thống hiển thị câu hỏi, bạn sẽ chấp nhận khế ước tài trợ này chứ? Sung Jun liền đồng ý, sau đó hệ thống thông báo khế ước đã được thực hiện. Cửa hàng độc quyền của kẻ lập khế ước nơi điểm đặc biệt được sử dụng sẽ được tạo ra, tất cả chỉ số sẽ được tăng lên do một kẻ lập khế ước thưởng. À huyết thiết bạo vương tỏ ra thích thú, vui thật đó, người tiên phong, ta sẽ sớm gặp lại người. Thông báo lại hiển thị, phân loại khả dụng cửa hàng độc quyền của kẻ lập thế ước đang được mở. Phân loại là nhóm, danh sách 3 1 trên 3, khả dụng là tâm tựa bàn thạch C trừ, khả dụng thiết huyết hồn A trừ, khả dụng băng đế D cộng. Cũng có những hạng bậc của cửa hàng khả dụng, sung Jun nghĩ, khả dụng độc quyền mà mình có được ở tầng 8 có khác những thứ này anh, anh tự hỏi. Nhìn vào màn hình đang có 3 trang sung jun muốn thử xem trang đầu nhưng hệ thống lại thông báo bạn không có quyền mở trang thứ hai của danh sách khả dụng, bạn sẽ có thể mở được trang thứ hai ở sảnh tầng 10. Sung Jun có chút khó hiểu lẩm bẩm, nên là bây giờ mình chỉ có thể xem được 3 khả dụng. Màn hình lại hiển thị, tâm tựa bàn thạch, c trừ có giá 1000 sản phẩm, mô tả bất kể tình huống nào bạn vẫn có thể đưa ra một quyết định hợp lý. Thời gian của hiệu ứng cảm xúc như là dẫn dữ và lưỡng lự giảm còn một nửa và khả năng phối hợp trong chiến đấu được tăng lên. Đối với thiết huyết hồn A trừ, có giá 6500 SB, mô tả là linh hồn được sinh ra từ quốc vương không còn máu và nước mắt độ thông thạo của các kỹ năng dựa trên vũ khí được tăng lên 2,32 lần tất cả các kỹ năng dựa trên vũ khí mới có sẵn 10% độ thông thạo tiếp theo là băng đế D cộng có giá 800 SP mô tả khả dụng có được bởi những người thống trị phía bắc trong môi trường lạnh giá các chỉ số sẽ tạm thời tăng và bạn sẽ không cảm thấy lạnh nhìn những vật phẩm trên khiến cho Sung Jun bối rối anh băn khoăn suy nghĩ khó thật đó mình có cần để dành điểm SP và chờ không thế nhưng ngay sau đó anh liền gạt ngay suy nghĩ kia đi và quyết định chọn mua món đồ mà Sung Jun mua chính là tâm cực bàn thạch ngay lập tức 1.000 SP đã bị trừ đi với món đồ này bất kể tình huống nào. Bạn vẫn có thể đưa ra một quyết định hợp lý, thời gian của hiệu ứng cảm xúc như là dẫn dữ và lưỡng lự giảm còn một nửa và khả năng phối hợp trong chiến đấu được tăng lên. Sung Jun rất muốn sở hữu nó, anh nghĩ rằng một khả dụng sẽ cho phép mình đưa ra quyết định hợp lý bất cứ tình huống nào. Thay vì không chuẩn bị gì cả, thì tốt hơn nên tăng cơ hội sống sót cho bản thân, dù sao thì tầng của mình có thể bị xâm nhập bất cứ lúc nào. Hệ thống hiện lên câu hỏi bạn có muốn cuộc thí luyện của tầng 8 không? Sung Jun đương nhiên đồng ý, ngay lập tức thông báo hiện lên, thí luyện tầng 8 sẽ bắt đầu. Độ khó ở mức khó, chủ đề của thí luyện là sự hủy diệt, điều kiện hoàn thành là đánh bại xác sống triệu hồi cốt binh, điều kiện thất bại là cái chết của thách đấu giả, còn phần thưởng khi hoàn thành sẽ là tất cả chỉ số cộng 2, hình phạt khi thất bại là cái chết. Ngay khi thông báo vừa kết thúc đập vào mắt Sung Jun là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Không thể tin nổi Sung Jun đang đứng trên bờ vực mà bên dưới lúc nhúc là xác sống đến nỗi nam chính của chúng ta đã chinh chiến qua biết bao trận chiến còn phải thốt lên, sao chúng lại nhiều vậy? bọn chúng không những đông mà còn gầm lên những tiếng kêu nghe chói tai khủng khiếp sung Jun quan sát và suy đoán đó là chiến thuật của họ áp đảo kẻ thù bằng số lượng sao đứng trước một nguy cơ như vậy thế nhưng sung Jun vẫn không chút sợ hãi và dè chừng anh quyết định sẽ bắt đầu ngay lập tức cứ thế sung Jun lao vù vù xuống vực anh đạp chân sau vào mỏm đá để tạo lực hình thành một luồng sức mạnh có màu xanh ngọc bích kéo dài tận chân trời sung Jun sau đó đáp một cú không thể ngầu hơn xuống dưới đất chưa kịp làm gì thì đám đầu lâu xương chéo kia đã chết hàng loạt lúc này nam chính đang đối mặt với một rừng đầu lâu Bọn chúng đều được trang bị vũ khí đầy đủ nào là giáo nào là kiếm. Nhìn thấy con mồi ngay trước mặt đám Đầu Lâu không nhịn được mà lao như điên về phía Sung Jun, tên nào tên nấy nhảy bổ vào người nam chính. Sung Jun lẩm bẩm, mình thậm chí còn chưa thể vượt qua làn sóng quái vật bên trong này, anh thở phiu một cái. Sau đó bắt đầu ra tay tiêu diệt đấm Đầu Lâu xương chéo hay gọi theo cách mỹ miều hơn là cốt binh. Trước những đòn tấn công của Sung Jun đám cốt binh này như bị vỡ trận, vừa nay còn hùng hổ bao nhiêu thì giờ thê thảm bấy nhiêu, xương đốt đầu cánh bị phá tan bay tung tóe trên không trung trong khi sung jun đang giải quyết lũ cốt binh thì hệ thống liên tục hiện lên thông báo độ thành thạo đã tăng 0,08, liên tục đến 3 lần tăng độ thành thạo như vật sung jun tỏ ra không mấy hài lòng vì chỉ có 0,08, anh phàn nàn nản thật sự tuy nhiên sung jun vẫn cố gắng giải quyết nốt cái đám cốt binh này vì đây là một phần nhiệm vụ trong thí luyện được một lúc sung jun đứng lại rồi nói mình nên quên việc tăng độ thành thạo của mình thôi với cuộc thí luyện này thì không được bao nhiêu cả bỗng dưng trong không gian tối mịt một giọng nói hách dịch cất lên ai đến đấy là tên khốn nào dám phá phách vùng đất linh thiêng của ta Sung Jun bị giọng nói làm cho giật mình, anh quay ngang quay dọc tìm nguồn gốc của giọng nói đó. Khi nhìn về đằng sau Sung Jun nghi ngờ nó phát ra từ đó. Ngay lập tức Sung Jun hấp thụ tử giả để gia tăng sức mạnh hàng nghìn cốt binh bị Sung Jun hấp thụ. Hệ thống thông báo vang lên, bạn đã chiếm hữu và hấp thụ cốt binh, số linh hồn bị chiếm là 1 trên 30. Sau đó có một tên cốt binh cầm lấy viên đá trong tay và lao đến tiêu diệt đồng bọn. Lúc sau tất cả bọn chúng đều lao vào tiêu diệt lẫn nhau. Sung Jun thấy cảnh này thì cô cùng thích thú nói mình chưa bao giờ biết, quân lính cốt binh lại hữu dụng như vậy. Quay lưng bỏ lại đám cốt binh ở phía sau, Sung Jun tiến về phía trước với một nụ cười. Giờ thì mình sẽ rời đi để lại nơi này cho mấy tên đệ này làm tiếp, còn mình đi tìm trùng thôi. Sung Jun bay vút lên cao trước những ánh mắt ngước nhìn của đám cốt binh. Lúc này kỹ năng phong nhã như gió đã được kích hoạt, tất cả di chuyển lên 60%, tiến độ cộng dồn kỹ năng hiện tại là 6 trên 7. Do hiệu ứng đặc biệt của đôi giày cấp tốc xê cộng tốc độ của Sung Jun đã tăng lên trong giây lát. Sung Jun cứ thế bay khỏi một rừng cốt binh bên dưới. Anh nhanh chóng rời khỏi đó tuy nhiên khi vừa bay được một đoạn thì nam chính nhìn thấy phía trước có một một tòa lâu đài cổ sự tò mò đã kích thích sung jun bay thẳng đến đó quả nhiên tên bot đang ngự trị tại đó con bot trông rất sang chảnh với một bộ nêu dài vương miệng vòng cổ và thắt lưng đều mạ vàng tay trái hắn ta còn cầm một quyển sổ gì đó rất to và dày cùng lúc đó sung jun cũng đã đến nơi gương mặt không giấu được sự phấn kích sung jun nói tìm thấy rồi con bot cốt bên kia chào đòn sung jun bằng một câu nói thô thiển và kinh thường một con người thấp kém lại đến vùng đất linh thiêng của ta hắn còn đe dọa ngươi sẽ phải trả giá đắt. Tên này dùng phép thuật làm xuất hiện hai tên quái vật khổng lồ trông rất đáng sợ. Sung Jun vẫn rất bình thản anh chỉ ngước lên nhìn và ngẫm nghĩ, nó cũng ngang cấp với con golem cát. Bốt cốt binh phá lên cười, ha ha giờ thì ngươi đã hiểu mình đã bước vào vùng đất gì chưa? Đáp lại sự ngạo mạn của tên bot Sung Jun phán cho một câu, dù gì đi nữa, ngươi không thể triệu hồi được tên nào mạnh hơn sao? Tên boss kia nghe thấy thế thì tức giận hỏi lại, cái gì? Sung Jun nở một nụ cười khinh rồi tuyên bố, nếu chỉ có thể, ta sẽ thất vọng lắm bị sung Jun chế giễu con bot cốt binh tức bốc khói nó chỉ rủa đe dọa tên điên khốn kiếp này mấy tên lính gác này đủ để xé toạc cái miệng kiêu ngạo của ngươi rồi không chờ đợi thêm hai tên khổng lồ của bot bắt đầu lao như điên về phía của sung Jun, vừa lao đến vừa gầm gừ dọa người lúc này hệ thống cũng thông báo kỹ năng gia tốc tức thì đã được kích hoạt có kỹ năng mới sung Jun tự tin xông lên chiến đấu trong nháy mắt anh đã hạ gục được hai con quái khổng lồ ăn hại kia thoát cái đã đứng trước mặt con bot cốt binh tận dụng thời cơ sung run lao tới tấn công con bot Hắn ta bị bất ngờ né được một đòn nhưng gương mặt biểu lộ sự sợ hãi tột độ. Sung Jun cầm thanh kiếm của mình lên đè con bot vào chân tường sau đó nhanh chóng hạ thủ con quái trong vòng một nốt nhạc. Sung Jun lại lần nữa thành công một cách nhẹ nhàng. Độ thành thạo của anh đã tăng lên 1,2%. Cảm giác của Sung Jun vô cùng dì lách. Anh nghĩ bụng, ăn thực sự làm tăng độ thành thạo của mình lên rất nhiều. Con bot cốt binh trong lúc hấp hối vẫn cố gắng gượng hỏi Sung Jun, một tên quái vật ngươi đến từ đâu thế? Sung Jun tiến đến ánh mắt đầy danh mãnh giải đáp thắc mắc của con bót một thắc mắc cần sự giải thích dưới quan điểm của xác sống không để nó bị dày vò thêm sung jun nâng cao thanh kiếm của mình và nói giờ thì hãy kết thúc nào dưới lưỡi kiếm của sung jun nhìn bộ dạng của một tên trùng mới thê thảm làm sao ngoài sợ hãi và kêu la thì không biết làm gì khác khi chuẩn bị kết liễu con bot thì ánh mắt sung jun va vào một thứ gì đó thì ra là quyển sách của con bot cầm trên tay ban nãy sung jun nghĩ dựa vào này tên xác sống có thể triệu hồi bất kỳ con quái nào theo ý muốn anh liền này ra một ý thế thì sao không để hắn trở thành nô lệ của mình nhỉ một ý kiến hay làm cho sung jun vô cùng phấn khích sung jun cầm quyển sách ném lên người của con bot con bot ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì sau đó sung jun hỏi ngươi có thể triệu hồi cốt binh phải khác không con bot hỏi ngược lại sung jun sao ngươi lại hỏi ta như vậy sung jun nói nếu ngươi không thế thế thì kết thúc thôi nghe thấy thế con bot sợ xón ra quần vội vàng nói đừng đến gần đây biến đi sung jun tiếp tục tra hỏi khi nào ngươi có thể triệu hồi một quái vật lính gác để cứu lấy cái mạng của mình con bot hèn nhát phải khai ra rằng khi một lính gác chết Ta có thể triệu hồi một vài phút sau đó. Sung Jun liền ra lệnh, thế thì ngươi triệu hồi một con ngay bây giờ đi. Không chút do dự con bot đồng ý với Sung Jun, thế nhưng nó lại có thắc mắc, tại sao lại làm thế? Chúng không thể đấu lại ngươi. Thấy tên này hỏi lắm, Sung Jun mới cầm kiếm lên dọa, ha, ta mệt rồi, ta có nên kết thúc chuyện này ngay giờ không? Con bot lại sợ quá vội vàng quay ra bảo ta sẽ triệu hồi ngay bây giờ mà. Nói rồi hắn ta vội vàng làm cho hai con quái lính gác kia hồi sinh. Khi được hồi sinh trở lại, hai tên lính gác lao như điên tới chỗ của dung Jun nhưng liền bị anh dạy cho một bài học tên bot ngồi thù lù một góc hỏi như đó đủ rồi phải không sung jun trả lời không nó chỉ là mới bắt đầu thôi nam chính tiến tới chỗ con bot dùng chân đạp lên người con bot ra lệnh gọi tất cả cốt binh đã chết sống lại đi và triệu hồi thêm những lính gác khác đến đây nữa ngay bây giờ không chút kháng cự con bot liền ngoan ngoãn nghe theo bất kỳ con cốt binh nào sống lại cũng bị sung jun chém cho tan xác con bot thì kịch quệ sức lực hơn nữa thấy lính của mình cứ sống lại thì bị chém hắt hò lên ta phải tiếp tục làm việc này cho đến bao giờ sung jun đang dở tay không trả lời sau đó anh dừng lại khoảng chừng mấy giây ánh mắt thích thú nhìn con boss rồi nói làm cho đến khi ta bảo dừng lại lúc sau có một tên lính gác khổng lồ được hồi sinh trong vẻ mặt nó vô cùng dữ tợn thế nhưng sung run vô cùng tự tin anh chỉ cần đứng yên tại chỗ và hành động ấy thế mà anh chỉ cần đưa tay ra thì con quái kia đã chẳng hề làm gì được rồi sung run cố định tên này lại sau đó anh leo lên từ cánh tay của hắn tiếp theo chốt hạ bằng một nhát kiếm sắc lẹm làm cho đầu lìa khỏi xác độ thành thạo cứ vậy mà tăng lên một kế hoạch của sung run đã giúp cho độ thành thạo của đặc tính cô độc nhất thuật chiêu hồn đã đạt đến 100%, đặc tính độc nhất, thuật chiêu hồn đã tăng lên một cấp. Thành tích này khiến cho Sung Jun vô cùng phấn khích, anh không tin được thuật chiêu hồn của mình đã đạt đến cấp CE rồi. Trái ngược với sắc thái của Sung Jun con bot cốt binh ngồi thẫn thể một góc và chửi Sung Jun là một tên quái vật điên cuồng. Sung Jun quay ra nhìn nó lại nói tiếp, ngay cả ma quỷ cũng phải hãi hùng khi đối mặt với ngươi, ta sẽ nguyền rủa ngươi sau khi chết. Ha ha ha. Sung Jun nhìn con bot yếu ớt không còn chút năng lượng nào. Anh đoán, các vết nứt lan rộng mỗi lần hắn triệu hồi, có vẻ hắn sắp tiêu rồi thấy thế sung Jun quyết định tiễn nó về trời anh bảo ta đã định sử dụng ngươi thêm một chút nữa đúng là thật đáng tiếc và thế là đầu con quái bay lìa khỏi xác khi còn mỗi cái đầu bay lơ lửng trên trời hắn vẫn cố nói thêm một câu gặp ngươi đúng là làm ta phát bệnh nhân loại à không muốn nghe thêm nữa sung Jun chốt hạ giúp hắn kết thúc sự đau đớn sau xuôi hệ thống thông báo bạn đã nhận được một phần thưởng kẻ phàm nhân vượt trên cả quỷ dữ sự nhanh nhẹn tăng lên một bạn đã hấp thụ linh hồn của xác sống độ thành thạo đã tăng lên 17,4%. và hệ thống không quên chúc mừng Chúc mừng bạn đã hoàn thành 8 tầng thử thách của tòa tháp, tất cả các chỉ số sẽ tăng lên 2 như một phần thưởng cho việc hoàn thành. Bạn đã nhận được 30.000 điểm thưởng như một phần thưởng cho việc hoàn thành, bạn đã nhận được 700 SB như một phần thưởng cho việc hoàn thành. Bạn đã nhận được 300 SB như một phần thưởng cho việc hoàn thành, xin mời chuyển đến sảnh. Rất nhanh chóng Sung Jun đã tiên đến sảnh thứ 9, hệ thống bắt đầu hoàn thiện. Bộ phận điều hành đã sẵn sàng quan sát quá trình khảo nghiệm, hạn chế đã được xóa bỏ, bạn có thể mua kỹ năng cấp C tại cửa hàng kỹ năng. Tình trạng hiện tại của Sung Jun như sau, anh đang có hào quang của kẻ thống trị, sức mạnh là 67, sức bền là 66, tốc độ là 60 sau, pháp lực là 63, chống chịu là 63, đặc tính độc nhất, thuật chiêu hồn D quyền hạn độc nhất là tổng hợp kỹ năng, quyền hạn tâm trí bình thản, C trừ, kỹ năng chọn để biết thêm chi tiết hệ thống thông báo. Về đặc tính độc nhất có thuật chiêu hồn C cộng, độ thành thạo là 0%, tác dụng cơ bản có thể hấp thụ linh hồn của xác chết. Đồng thời các chỉ số và pháp lực đều sẽ được tăng cường hoặc hồi phục, tác dụng cộng thêm 3, khi bạn hấp thụ một linh hồn, có 20% cơ hội giành được một kỹ năng từ linh hồn nó. Tác dụng cộng thêm 4, bạn có thể bảo hộ thân thể bằng cách sử dụng linh hồn, tuy nhiên, số lượng linh hồn tiêu tốn sẽ tỷ lệ thuận với thời gian sử dụng. Tác dụng cộng thêm 5, khi bạn hấp thụ kỹ năng từ một linh hồn, độ thành thạo của kỹ năng sẽ được thừa hưởng từ chủ nhân trước đó. Sung Jun nhìn những thông tin trên màn hình và mỉm cười nói, hấp thụ được kỹ năng đã là quá bá đạo rồi, lại còn được thừa hưởng cả độ thành thạo thì đúng là. Còn nữa, xác suất có thể hấp thụ được kỹ năng cũng đã được chỉ ra rõ ràng, Sung Jun nghĩ, cùng lúc đó thông báo khác hiện lên đó là tác dụng cộng thêm ba khi bạn hấp thụ một linh hồn có 20% mươi giành được một kỹ năng từ linh hồn đó sung jun nói mặc dù khảo nghiệm ở 8 tầng trước đó kết thúc hơi tẻ nhạt không có nghĩa là tầng thứ 9 cũng như thế mình cần phải chuẩn bị thật kỹ càng cho tầng này mình có thể sử dụng thanh kiếm này thêm một chút nữa vấn đề còn lại là kỹ năng phòng ngự của mình nói về kỹ năng giao găm thợ săn của sung jun hiện đang có độ thành thạo tối đa mô tả về nó như sau một kỹ năng sử dụng dao găm có thể giúp cho các thợ săn hành nghề một cách hiệu quả Tác dụng đó là khi sử dụng một con dao găm, lực cắt sẽ tăng lên 2,5 lần và kinh nghiệm sử dụng dao găm cũng sẽ tăng lên. Sung Jun có chút ngạc nhiên với chính mình, anh nghĩ, kỹ năng dao găm của mình đã đạt cấp tối đa, giờ mình cần một kỹ năng dùng kiếm khác để thay thế nó. Sung Jun quyết định mở cửa hàng kỹ năng, những kỹ năng có thể mua được đã được hiện lên trong danh sách, Sung Jun quan sát một lượt rất cẩn thận. Vừa nhìn Sung Jun vừa nghĩ, có rất ít những kỹ năng dùng kiếm mà mình có thể sử dụng. Nam chính có một quyết định táo bạo anh nói, nếu đã thế thì mình sẽ tạo ra vậy sau đó sung Jun chọn mua kiếm thuật cơ bản e trừ có giá ưu đãi lên tới giảm vào tổng đơn hàng 25.000 điểm nói về kỹ năng này nó chứa đựng những lý thuyết cơ bản của kiếm thuật tác dụng hiểu biết căn bản về kiếm thuật sẽ tăng lên đồng thời lực chém của thanh kiếm trang bị sẽ tăng lên 1,5 lần tuy nhiên hiệu ứng tăng cường lực của kiếm sẽ không được cộng dồn với những kỹ năng sử dụng vũ khí khác trong đầu sung Jun bỗng có một suy nghĩ kỹ năng kiếm thuật cơ bản giúp tăng cường tất cả các kỹ năng về kiếm để tăng cấp độ của kỹ năng giao gam thợ săn bằng quyền hạn tổng hợp kỹ năng mình phải biết được khả năng tương thích khi hợp nhất trong những kỹ năng hiện có của mình, cái thích hợp nhất hẳn là kiếm thuật cơ bản rồi. Sung Jun quyết định chọn kỹ năng giao găm thợ săn D và kiếm thuật cơ bản E trừ. Bỗng thông báo hiện lên rằng cấp độ của các nguyên liệu hợp nhất không đồng đều, quá trình tổng hợp sẽ xoay quanh kỹ năng giao găm thợ săn. Tiến trình tổng hợp sẽ tập trung vào kỹ năng giao găm thợ săn. Tỷ lệ hợp nhất của quá trình tổng hợp kỹ năng hiện tại là 75%, hệ thống đưa ra câu hỏi, bạn có đồng ý hợp nhất không? Sung Jun không chần trừ chọn ngay đồng ý hợp nhất, một kỹ năng mới đã được tạo ra, kỹ năng thợ săn ác ma C trừ đã được tạo ra. Đây là một loại kiếm thuật cho thợ săn được tạo ra để chém ma quỷ, tác dụng cơ bản đó là tất cả kiến thức cơ bản về kiếm thuật sẽ được tăng lên, đồng thời lực chém của các loại dao kiếm được trang bị sẽ tăng lên gấp 3, tuy nhiên, hiệu ứng này sẽ không được cộng dồn với các kỹ năng khác. Tác dụng kèm theo là khi chiến đấu với những kẻ địch không phải nhân loại, tốc độ tấn công của người dùng sẽ tăng lên gấp 2. Sung Jun nghĩ, tốc độ đánh của mình sẽ tăng lên gấp 2 khi kẻ địch không phải con người à, có vẻ đây là kỹ năng dành riêng cho việc săn quái vật. Sung Jun vô cùng thỏa mãn vì nó đúng như mong đợi của anh, tổng hợp kỹ năng đúng là hàng tốt. Sung Jun băn khoăn liệu mình có nên hợp nhất mấy kỹ năng còn lại không. Anh ấy bảo, mình sẽ kiểm tra độ tương thích của kỹ năng và xác suất tổng hợp. Thông báo hiện lên, hồi phục cấp độ D cộng chống lại quy luật tự nhiên D, tái tạo máu đã mất C. Tái tạo máu đã mấy C cộng kháng lại sự thống khổ D, máu Sam B trừ. Kỹ năng máu xám là một năng lực cực kỳ mạnh được tạo ra bởi ma cà rồng đột biến. Tác dụng của nó là khả năng tái tạo của người sử dụng tỷ lệ thuận với sự ngoan cường của người đó khả năng hồi phục tăng lên gấp 3 khi dính sát thương vật lý. Cơn đau sẽ giảm đi đến 40% tùy thuộc vào loại sát thương chúng phải. Sung Jun thấy quá là hơi vì năng lực hồi phục ngay lập tức tăng lên gấp 3 đã là quá khủng rồi lại còn khuyến mại thêm khả năng giảm đau nữa. Rồi Sung Jun lại nói, khu vực sảnh có hiệu ứng hồi phục nên mình không thể kiểm tra rõ ràng được, vào thời điểm này thì 100 điểm cũng không phải là quá lớn. Một thông báo khác hiện lên, hiệu ứng hồi phục tại sảnh đã được xóa bỏ, 50 điểm đã được khấu trừ, sự mệt mỏi sẽ trồng chất, bạn sẽ không thể hồi phục khi chúng sát thương vật lý. Do Sung Jun đã hấp thụ toàn bộ linh hồn nên tấm chắn bảo hộ sẽ không kích hoạt nữa. Sung Jun sẽ bắt đầu kiểm tra thử, anh tự chém một đường dao lên tay mình ngay lập tức vết thương đã lành lại không những thế anh còn cảm giác được sự mạnh lên của đôi bàn tay sung jun nghĩ đây là một năng lực tuyệt diệt cho dù anh không ở trong sảnh khả năng hồi phục vẫn quá kinh khủng sung jun tự tin rằng giờ mình có cả khiên linh hồn lẫn kỹ năng hồi phục bá đạo thật lòng anh ấy cũng chẳng cần thêm gì nữa nhìn bộ quần áo của mình sung jun bảo thôi thì cứ mặc cái này đến khi tã hẳn mới thay dù gì mình cũng thích nó mà tiếp theo anh muốn xem thử diễn đàn có chủ đề gì hot không mở ra thì thấy chẳng có gì đáng chú ý hết thời gian chờ không còn nhiều nữa mà cũng chẳng cần đợi thêm làm gì. Sung Jun thẳng tiến vào tầng 9 của tháp khảo nghiệm, tầng này có độ khó ở mức khó, chủ đề của khảo nghiệm là giao chiến, thời gian còn lại là một ngày. Điều kiện hoàn thành khảo nghiệm là tiêu diệt toàn bộ quái vật trong đấu trường trong thời gian quy định, khảo nghiệm thất bại khi kẻ thách thức tử vong, hoặc hết thời gian quy định, phần thưởng khi hoàn thành sẽ nhận được kỹ năng bản năng của quái thú xê trừ, hình phạt khi thất bại là chết. Lần đầu tiên Sung Jun thấy hệ thống báo đỏ như vậy, anh bất ngờ khi thấy cảnh báo, hiện tại quá trình khảo nghiệm của kẻ thách thức Han Sung Jun tại tầng 9 là rất nguy hiểm một kẻ thách thức tại võ lâm giới đã xâm nhập vào tầng này mục tiêu khảo nghiệm của thách thức tại võ lâm giới đã bị hạ gục rất nhanh chóng dựng cảnh của thí luyện chín đã hiện ra trước mắt sung dung đang đối mặt với một lão phu người này mở lời cuối cùng ngươi đã đến rồi ư cũng chính vào lúc này mục tiêu được thông báo bị thay đổi lão phu giới thiệu ta là võ lâm minh chủ của võ lâm liên minh bếch San hát người trước mặt cũng chính là người mà trong thí luyện này sung dung phải tiêu diệt ông ta chính là kẻ thách thức tại võ lâm giới một kẻ thách thức đến từ thế giới khác sung dung ánh mắt sắc lẹm nhìn đối thủ của mình kẻ thách thức hỏi tên ngươi là gì sung run không trả lời ngay nam chính hỏi ngược lại sao tự nhiên ông lại hỏi tên của ta Sun hắc trả lời vì ta đã tiết lộ danh tính của mình rồi sung run hỏi tiếp ông xâm nhập vào tầng tháp này của tôi hẳn là chẳng có ý tốt vậy thì nói ra đâu có ích gì ông ta bảo sung run rằng đó là phép lịch sự tối thiểu giữa những người đồng đạo xem chừng đầu óc của ngươi vẫn còn eo hẹp lắm nghe thấy thế sung run thầm nghĩ đúng là cạn lời sao mấy kẻ thách thức từ thế giới khác đều quái đản thế nhỉ lão bách săn hắc cầm lấy thanh kiếm trên tay và nói vậy được thôi nói với kẻ không hiểu phép tắc bao nhiêu cũng vô dụng. Ông ta lấy đà nhảy lên, có vẻ như nhìn ông ta thuộc hàng gừng càng già càng cay, động tác dùng kiếm vô cùng điêu luyện. Chỉ trong nháy máy đã từ đâu lao tới trước mặt Sung Jun với một lưỡi kiếm sắc nhọn. Như mọi khi Sung Jun bắt đầu sử dụng các kỹ năng mình có để đối phó, lần này anh chọn kỹ năng phong nhã như gió. Với tốc độ di chuyển lên tới 30%, chỉ số cộng dồn hiện tại là 3 trên 7. Với kỹ năng này mức độ tự tin của Sung Jun tăng lên gấp bội, anh tung đao múa kiếm xoay mùng mùng trước mắt lão săn hát săn hắc tận mắt chứng kiến thì có chút bất ngờ ông ta ồ lên một tiếng rồi nói vậy ra nơi này cũng có cao thủ sao ông ta không quên bảo với sung jun thứ lỗi cho ta vì đã xem thường ngươi sung jun chẳng để tâm anh thở dài một tiếng sau đó gắt gỏng nói thôi ngay cái điệu bộ nho nhã ấy đi ông đến đây để giết tôi và đoạt lấy phần thường nếu đã đến vì mục tiêu đó sao phải giả vờ giả vịt làm cái gì đúng là đáng tởm săn hắc đáp trả rõ ràng là vì ngươi đến từ thế giới mà chúng ta chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy nói rồi ông ta bắt đầu sử dụng thanh kiếm uy lực của mình hô mưa gọi gió lão tự tin và nói lời vĩnh biệt đến sung dung vĩnh biệt kiến khách vô danh trong không gian tối tăm khói đen bay mù mịt sung dung như thể sắp bị nuốt chửng không những thế hệ thống còn thông báo với sung dung rằng đối thủ thi triển năng lực độc nhất là kiếm quang bạn sẽ bị mù trong vòng 5 giây chính vào lúc này đôi mắt sung dung đần trở lên đen kịt lại trông vô cùng yếu ớt sung dung khựng người lại bởi vì hiện tại anh đang không thể thấy gì hết thanh kiếm trong tay ông già chém xuống tạm biệt kiếm sĩ vô danh hắc ám lập tức bao trùm khắp nơi hệ thống nhắc nhở do đặc tính độc nhất quang kiếm bạn sẽ bị mù trong vòng 5 giây xung quanh han sung jun chỉ còn lại một màu tên đặc thị giác biến mất kỹ năng kháng mana được kích hoạt thời gian mù giảm xuống 2,5 giây han sung jun thẩm mỹ tuyệt hiện tại anh chỉ có thể đến bước nào hay bước đấy kỹ năng linh nhãn được kích hoạt có thể nhìn thấu đòn tấn công mắt thường không thể nhìn một thanh kiếm đâm đến từ sau lưng anh han sung jun ngàn căn treo sợi tóc tránh thoát trên cổ anh để lại một vết cắt ư ừ, bạn đã đạt được thành tích né đòn mù độ nhanh nhẹn tăng hai. Han Sung Jun vung kiếm về bên phải, hệ thống thông báo, mất thị giác từ đặc tính độc nhất quan kiếm đã kết thúc, thị giác của nam chính trở lại, lão già bị đẩy lui về sau. Ông ta trầm mặc, kỹ năng máu xám được kích hoạt vết thương trên cổ nam chính lập tức lành lại, anh thầm thở phào, suýt thì bị bắt bài. Lão già hỏi, sao ngươi biết được? Một loạt các thông báo hiện lên, kỹ năng gia tốc tức thì được kích hoạt, kỹ năng phong nhã như gió được kích hoạt. Mọi tốc độ gia tăng 50%, tiến độ tích nội tại kỹ năng 5 trên 7, sung run rồng sức. Anh bật người lướt về phía trước, lão già dường như cũng nhận ra sự chuyển biến của nam chính hai người đồng loạt chỉ kiếm về trước hai mũi kiếm thẳng tắp đối nhau han sung jun xoay mạnh chân anh tung một cú đá với lực xung kích mạnh lão già nhảy lên tránh đi ngay sau đó lão bổ kiếm xuống muốn chặt cái chân thối kia đi nhưng trước khi thực hiện được thì han sung jun đã thu chân lại thanh kiếm trong tay anh cũng vòng sang bên cổ tay ẩm kiếm của han sung jun bị bắt lấy nhưng tay cầm kiếm của lão gì cũng bị anh dùng chân chặn lại hai người rơi vào thế rằng co lão già nói ma pháp hắc ám người sử dụng rất kỳ lạ Han Sung Jun không nói được gì, câm nín thật, mình đã tiến bộ thế này, mà số liệu của cả hai vẫn như trước. Vị trí xung quanh hai người ầm ầm sới tung. Lão già lạnh lẽo, ta sẽ không nương tay nữa. Ông ta vung kiếm, do đặc tính độc nhất quang kiếm, bạn sẽ bị mù trong vòng 5 giây. Han Sung Jun mắng to, chết tiệt. Kỹ năng kháng mana được kích hoạt, thời gian mù giảm xuống còn 2.5 giây, kỹ năng linh nhã được kích hoạt, đường kiếm chém đến chỗ anh. Han Sung Hun tay đỡ tay chém không chút thời gian thở dốc, thật điên rồ, tốc độ tấn công của ông ta tăng lên chóng mặt một đường kiếm cắt đến ngang hông anh kỹ năng độc nhất thiết hộ của dây chuyền sắt rèn cấp B được kích hoạt 10% sát thương vật lý sẽ được hấp thụ hơn a sung jun dùng cả khiên và kiếm để đỡ đòn tấn công này a à, tấm khiên trên tay anh bị phá hủy kỹ năng kháng đau đớn được kích hoạt cổ tay han sung hun đứt lìa thiết hộ không thể chặn hết đòn tấn công đó mất thị giác từ đặc tính độc nhất quang kiếm đã kết thúc han sung jun nhảy về sau tránh đi nhát kiếm cắt tới mũi dầu anh ma sát một đường dài trên đất nam chính nhìn về tảng đá sau lưng anh xoay người đá mạnh nó về phía lão già ông ta một kiếm cắt đôi viên đá han sung Jun phóng về phía cánh tay chỉ chém văng rồi dùng miệng ngậm lấy nó anh lướt qua đỉnh đầu sau lưng lão già ông ta quay đầu nhìn về hướng nó kỹ năng chữa trị được kích hoạt giúp anh nối lại cánh tay lão già mở ra đôi mắt lại là ma thuật hắc ám ta tưởng ngươi là một võ sư giỏi nhưng có vẻ ngươi chỉ biết vay mượn đống chiêu thức ấy từ nơi khác han sung Jun co duỗi bàn tay mới được nối lại không phải đặc tính độc nhất ông sử dụng là kỹ năng nhận được từ tháp sao hệ thống thông báo kỹ năng phong nhã như gió đã được kích hoạt mọi tốc độ tăng 70%. mươi tiến độ nội tại kỹ năng 7 trên 7, Han Sung Jun siết chặt nắm tay, ha, đúng là một kẻ đạo đức giả. Lão giả chĩa kiếm về phía anh, ngươi lại tính sử dụng ma thuật hắc ám, là một kiếm sĩ, lại phục thuộc vào mấy kỹ năng vay mượn đó. Han Sung Jun nhanh như chớp xuất hiện bên người ông ta vung mạnh đao xuống. Lão giả dùng kiếm của mình đỡ lấy, thứ gì đây? Han Sung Jun tràn ngập sát khí, hay là ông chết vì mấy kỹ năng vay mượn này đi? Lão già có thể cảm nhận sức nặng cực lực ép xuống, ư, ừ, ta đã từng vượt qua vô số tầng khiêu chiến giết vô số kẻ thách đấu từ hàng ngàn thế giới bằng thanh kiếm này đặc biệt là những kẻ đến từ trái đất vô cùng yếu ớt đến mức chúng bị gọi là hũ mật thách đấu giả đến từ trái đất còn không thể động đến một cọng tóc của ta hơn nữa sử dụng đặc tính độc nhất quang kiếm đã đủ kết liễu chúng trong một đòn lần này đáng lẽ phải tương tự thanh kiếm của hansung Jun vung lên ngang đầu ông ta búi tóc gọn gàng tiên phong đạo cốt ban đầu của ông ta bị cắt đứt lão giả tức đến nghiến răng a à, hai thanh kiếm không biết đã va chạm nhau trong không trung bao lâu cả hai đồng thời tách nhau ra Han Sung Jun thở mạnh rồi nhìn về phía lão già. Trên mặt ông ta bị cắt ra mấy miệng vết thương đang chảy máu, vẻ cao cao tại thương lúc đầu đã không thấy đâu. Một thông báo vang lên, quản trị viên Bạch Hạc kiếm sư đã bị người thách đấu trẻ làm cho kinh ngạc. Quản trị viên quái vật Hương Bắc đã dự đoán bạn sẽ sớm thua cuộc, quản trị viên kẻ thống trị màn đêm hứng thú với người thách đấu trẻ tuổi. Quản trị viên anh hùng Hắc Đảo đã bị khả năng sử dụng chiêu thức của người thách đấu trẻ tuổi làm cho kinh ngạc, gương mặt lão già bị giấu dưới mái tóc lòa xòa của lão ta. Ông ta căm phẫn nhìn về phía Han Sung Jun. Hệ thống của ông ta hiển thị, kỹ năng một mũi tên trúng hai đích đã được kích hoạt tốc độ tấn công tăng gấp đôi kỹ năng quan kiếm khí đã được kích hoạt thanh kiếm được bao bọc bởi quan năng kỹ năng đan xiểm được kích hoạt chỉ trong đòn đánh tiếp theo độ sắc bén của thanh kiếm tăng gấp đôi kỹ năng tiên bộ được kích hoạt trong một phút tốc độ du chuyển tăng 1.8 lần khí tức quanh thân lão già lập tức tăng mạnh han dung run diễu cợt ha không phải ngươi khinh thường ma pháp sao hệ thống của lão già thông báo hình phạt cho tầng xâm lấn bắt đầu có hiệu lực mọi chỉ số giảm tám lão ta nghiến răng nghiến lợi chết tiệt kỹ năng một mũi tên trúng hai đích bị buộc vô hiệu hóa kỹ năng quan kiếm khí bị buộc vô hiệu hóa thời gian hồi của đặc tính độc nhất quan kiếm đã xong đặc tính độc nhất được kích hoạt hắc ám bao phủ lấy han sung jun mình đang dần quen với tiết tấu này kỹ năng linh nhãn được kích hoạt lão già gầm lên tên ma quỷ nhà ngươi ta sẽ chém chết ngươi đường kiếm khí thế mạnh mẽ xông thẳng đến chỗ han sung jun hệ thống thông báo kỹ năng tam bộ chảm được kích hoạt ba đòn tấn công tiếp theo sẽ được cường hóa bởi hiệu ứng kỹ năng han sung jun đã sẵn sàng cho đòn đánh toàn lực này anh không chút lui bước dồn toàn lực tấn vung kiếm hai thanh kiếm va và chạm vào nhau tạo ra tiếng vang trói tai mất thị giác từ đặc tính độc nhất quang kiếm đã kết thúc han sung hun và lão già đã dừng lại cuộc chiến hai người quay lưng về phía đối phương máu tươi trên chắn han sung run ròng ròng chảy xuống thanh kiếm rơi leng keng trên mặt đất gian sung run khụy người trên đất lão già toàn thân run rẩy. ông ta nhìn đường kiếm cắt ngang hông mình không thể nào han sung run chống người đứng lên cơ thể lão già chia làm phần phần đổ ụp xuống đất hệ thống thông báo xin chúc mừng bạn vừa hoàn thành tầng 9 của thí luyện. Bạn đã hấp thụ linh hồn của kẻ thách thức Bách Sinh Ha, các khả năng được gia tăng 27%, linh hồn của lão già tụ lại trong lòng bàn tay nam chính. Anh bất ngờ, ồ, 27% cơ à, không tệ. Các thông báo nhảy ra, chúc mừng bạn đã hoàn thành tầng 9 tháp thí luyện, phần thưởng và độ khó của tầng tháp chưa được xác định, phần thưởng đang được đánh giá lại, Xung Dung dù nghĩ. Vấn đề này, đã có một trường hợp tương tự xảy ra, tôi thấy lo lắng không biết kết quả sẽ được đánh giá thế nào, rất nhanh hệ thống trả lời, đánh giá hoàn thành, phần thưởng sẽ được trao tặng. Kỹ năng giác quan thứ 6 cấp C cộng đã được tạo ra như phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, tặng 35.000 điểm, thẳng thêm 1.000 SP, bạn sẽ được truyền tống tới đại sảnh. Han Sung Jun trầm ngâm, giác quan thứ 6 à, có vẻ danh cao hơn phần thưởng cơ bản là bản năng quái vật đấy. Anh bước tới lối ra, được rồi, mình sẽ nhìn kỹ ơn sau khi tới đại sảnh. Các tin nhắn từ quản trị viên được gửi tới, quản trị viên Bạch Hạc Kiếm Sư đang ấn tượng bởi trận chiến của bạn, quản trị viên quái thú Phương Bắc đang phát điên lên vì sự nỗ lực của bạn. Quản trị viên kẻ thống trị màn đêm thích thú với màn trình diễn của bạn, Quản trị viên anh hùng hắc đảo đang cổ vũ cho trận chiến của bạn Han Sung Jun bị những thông tin này làm cho nghi hoặc. Anh khai a một tiếng. Hệ thống đang được update. Các quản trị viên giờ có thể quan sát các cuộc thí luyện. Han Sung Jun nhớ ra về chuyện này thì đã có một tin nhắn như vậy. Anh cong môi. Dù sao thì phần lớn những quản trị viên đã chứng kiến trận chiến của mình đều đã xúc động. Mình cảm thấy khá tự hào bởi vì nếu bạn nhìn nó theo một cách khác, nó có nghĩa là họ đã thừa nhận tôi. Quản trị viên thiết huyết Abol Vương đang nhân nhó vì phản ứng của các quản trị viên khác quản trị viên thiết huyết bạo vương đang nhắc nhở bạn chớ bị mê hoặc bởi các quản trị viên khác han sung jun đáp à vâng quản trị viên bạch hạc kiếm sư muốn có thêm thẩm quyền vào các nhà thầu trong cửa hàng độc quyền bạn có đồng ý không han sung hung bất ngờ hửm ừ. bạch hạc kiếm sư muốn anh nghi hoặc chuyện gì xảy ra thế này họ như thế này chỉ vì muốn cấp quyền cho mình thôi ư quản trị viên thiết huyết bạo vương cho rằng bạn có thể chấp nhận thẩm quyền này Nam chính do dự mình có thể nhận nó sao quản trị viên thiết huyết bạo vương nói rằng họ trao quyền để nhận được sự ưu ái của các nhà thầu Han Sung Jun nghĩ ngợi, sự ưu ái, có gì tốt khi nhận được sự ưu ái từ những kẻ đã hoàn thành thử thách của họ nhỉ? Anh hỏi, vậy các người sẽ liên lạc với tôi vào một lúc nào đó sao? Quản trị viên Bạch Hạc Kiếm Sư đàn cười và nói rằng không phải một lúc mà sẽ là nhiều lúc đấy. Sung Jun trầm mặc. Quản trị viên Thiết Huyết Bạo Vương bảo rằng quyền lợi được cho tặng không quá có lợi đâu nên đừng quan tâm nó nhiều. Sung Jun phân tích, không phải là một quyền lợi mà là muốn nhận sự ưu ái từ mình sao? Sau cùng thì họ cũng chỉ muốn nhận lại sau khi cho mình thứ gì đó nhỉ? Anh ấn tay lên màn hình, vậy mình cũng chẳng cần do dự đâu. Anh đáp, "Cảm ơn." Thẩm quyền của quản trị viên Bạch Hạc Kiếm Sư đã được thêm vào, khi kiếm sư đã được thêm vào cửa hàng độc quyền thể loại thẩm quyền. Quản trị viên Bạch Hạc Kiếm Sư đang mỉm cười, mong bạn hãy ghi nhớ lòng tốt của ông ấy. Han Sung Jun đáp, "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ dùng nó thật tốt." Hệ thống nhắc nhở, "Bạn đã tiến vào đại sảnh tầng người, bạn có thể tiến vào khu vực chung." Han Sung Hun trở lại phòng chờ không khỏi thở phào. "Anh để ý đến một chi tiết, khu vực chung. Những quản trị viên cũng có thể quan sát những việc diễn ra ở đây sao?" Thế là anh hỏi, "Các người vẫn đang quan sát sao?" không gian một mảnh yên tĩnh sung hun có chút ngượng ngùng ho mấy tiếng để che giấu cửa hàng thẩm quyền của nhà thầu đang được mở ra thể loại thẩm quyền danh sách 1 trên ba quyền tâm thanh tịnh cấp c trừ sở hữu quyền thiết huyết hồn cấp a cộng quyền kẻ thống trị mùa đông cấp d cộng quyền khí kiếm sư cấp c cộng ánh mắt nam chính sáng lên ô anh nhấn vào cửa sổ trạng thái quyền khí kiếm sư cấp c cộng giá một năm sb mô tả kiếm khí mà chỉ có những võ sư hàng đầu mới có thể sử dụng đó là hiện thân của quyền lực nó mạnh hơn lưỡi kiếm khí thông thường và khi bạn mua, nó cho phép bạn cường hóa vũ khí bằng mana, khí hoặc các loại năng lượng khác. Tuy nhiên, lượng mana tiêu thụ sẽ tăng tỷ lệ thuận với thời gian kích hoạt. Han Sung Jun nghĩ, mình có thể truyền mana vào vũ khí và sử dụng kiếm khí. Anh bất ngờ, họ bảo rằng đây chỉ là một khả năng bình thường, nhưng nó có vẻ khá ổn đấy chứ. Anh thấy hiển thị trang số 2 sáng lên, ồ, mình có thể nhìn thấy được trang tiếp theo rồi. Loại thẩm quyền, danh sách 2 trên 3, quyền tái tạo xương cấp C quyền thiết huyết kiếm cấp A quyền tử thần thủ cấp B quyền tái tạo xương cấp C cộng, giá 1500 SB, mô tả, cấu trúc xương được tái tạo để phù hợp với mọi loại võ thuật và các chỉ số được tăng 2. Thiết huyết kiếm cấp A trừ, giá 5000 SP, mô tả, bạn có thể triệu hồi thiết huyết kiếm làm bằng mana. Đó không phải mana của người dùng, tuy nhiên, người dùng chỉ có thể triệu hồi một thanh kiếm trên lần. Thử thân thủ cấp B trừ, giá 2500 SB mô tả, thuật chiêu hồn và ma thuật hắc ám có hiệu quả gấp đôi, gây ra sự suy giảm nhẹ sau khi làm đối thủ bị thương khi đang cầm một vật phẩm. Nam chính cảm thấy những kỹ năng này tuyệt thật đấy. Nhưng mà mình chỉ có 2.000 SB trong tài khoản. Quyền mà mình cần mua bây giờ là anh lựa chọn giữa tái tạo xương và khí kiếm sư, một trong số những kỹ năng này. Sung Jun phân vân, mình nên chọn cái nào đây? Mình có nên kiếm thêm tiền không? Ông già Sun Ha mà mình từng gặp ở tầng trên cũng là một kẻ mạnh mẽ. Anh đưa ra lựa chọn để không tử trận như những người khác, mình cần phải có được những kỹ năng này. Thẩm quyền kiếm khí sư cấp C cộng đã được mua, tiêu 1.500 SB. Thẩm quyền kiếm khí sư đã được kích hoạt một luồng khí năng bao lấy lưỡi kiếm của anh. Anh vung kiếm lên thử hiệu quả, có ba kỹ năng dùng ana, tuy nhiên, cái này có cảm giác thật khác biệt. Nếu những kỹ năng kia truyền mana vào kiếm như dòng thác, thì kỹ năng này lại như dòng suối nhẹ nhàng. Hệ thống nhắc nhở, quyền kiếm khí sư đã được kích hoạt một phút, mana tiêu thụ tăng 2%, quyền kiếm khí sư đã được kích hoạt 2 phút. Mana tiêu thụ tăng 4%, quyền kiếm khí sư đã được kích hoạt 3 phút, mana tiêu thụ tăng 6%, xung run tính toán. Cứ mỗi phút, lượng mana tiêu thụ lại tăng 2%, vậy là chỉ cần 50 phút là sẽ tiêu thụ 100% mana rồi. Tác quyền sử dụng kiếm khí sư, mình cần kiểm soát số lượng mana khi sử dụng thứ này. Anh chọn trên hệ thống, còn giác quan thứ 6 ở tầng 9 thì sao nhỉ? Kỹ năng giác quan thứ 6 cấp C+, cộng, thành thạo 0%, hiệu ứng, giác quan của bạn sẽ được nâng cao đến lúc có thể sử dụng được giác quan thứ 6. Anh ồ lên, chà, vậy có nghĩa là các giác quan của mình sẽ được cải thiện nhỉ? Han Sung run chống cằm, nếu giác quan của mình có thể đạt đến đỉnh cao, như thế chắc là sẽ có nhiều lợi ích lắm đây. Anh nhìn vào nút cộng đồng, được rồi, mong rằng sẽ có người hướng DA cho mình trong cái quảng trường mới này. Bạn đã gia nhập vào cộng đồng, độ khó, khó, cộng đồng tầng 1721 trên 1321 thành viên. Các bình luận hiện lên, tôi là Suzy, tôi đã vào quảng trường, ở đây có nhiều người ngoại quốc quá, người bên dưới đáp, tôi nghĩ quảng trường là khu vực chung của nhiều quốc gia. Kiếm sĩ mạnh nhất nhắn, tôi đã ở đây, nhưng méo hiểu nơi này là nơi nào, họ tạo ra cái này để làm gì, ô chun xe ốc bình luận. Chắc là khu vực để mọi người trao đổi nhỉ. Đầu tiên, thứ tôi nghe được là tiếng phiên dịch tiếng nước ngoài tự động, sinh viên đại học để lại lời bình tuyệt thật tôi nghĩ tôi vừa thấy một thợ săn cấp s tù nhận đấy cai éo gì vậy bun xít nhắn he he có thợ săn cấp s trong tháp nữa à xít tôi đã tin lời chúng cửa không trung tiết lộ tôi có hiểu một chút về nơi này nhưng khi tôi đến đây tôi nhận uoc nhiều tin nhắn từ quản trị viên vãi bin xít trả lời sao mày nhận nhiều thế mà tao lại không có cái nào cửa không trung đáp chắc mày ở danh 347 nhỉ sung run nghĩ biết ngay mà anh lướt đọc các bình luận có khá nhiều bình luận về quảng trường được thêm khi mình đến sảnh tầng 10, bỗng dưng tầm mắt anh bị thu hút. Ừ. Kiếm sĩ mạnh nhất cho biết, khi đến quảng trường, có một người ngoại quốc kỳ lạ đã đề nghị tôi trao đổi thẩm quyền với anh ta đấy, sung run bất ngờ, thẩm quyền cũng đổi được sao? Ngón tay anh lướt nhanh trên khung chat, ở một nơi bạn có thể thấy vô số thí sinh và thực hiện giao dịch với các quản trị viên, có vẻ vui đấy. Vậy, mình nên đến đó và tự cảm nhận thôi nhỉ? Hệ thống thông báo, bạn sẽ được dịch chuyển đến đại sảnh tầng 10, có hai người được dịch chuyển đến quảng trường. Anh chàng trong số đó nhìn ra xa, vậy ra đây là quảng trường sao anh ta hết sức vui vẻ mình đã dùng phiếu câu hỏi để hỏi vài thứ mình sẽ đi kiếm nhiều lợi ích nhất có thể rồi quay lại thôi anh chàng với cô gái mặc trang phục nữ tu không hề hay biết có người đang quan sát bọn họ áo tím ôm tay tôi nghĩ lũ khốn này đến từ hàn quốc áo xám chống hông đúng rồi đó anh ta là một thợ săn danh a hàn quốc tôi nhớ đã đọc qua hồ sơ của anh ta áo tím cất giọng chán ghét thật phiền khi bọn chúng vẫn cho rằng chúng đến từ một đất nước hùng mạnh hắn nở nụ cười tàn nhẫn người ta cho phép được giết người ở ngoài quảng trường đúng không nhỉ nữ tu và chàng trên một chiếc một sau đi trên đường hệ thống của chàng trai đột nhiên nhảy ra thông báo lượng mana tiêu thụ đạt 100% khi sử dụng kỹ năng đặc biệt ánh sáng suy yếu dưới tác dụng kỹ năng đặc biệt khủng bố các kỹ năng giảm 20%, chàng trai bị áp lực vô hình đè ép đến quỳ trên đất toàn thân anh ta không thể cử động cơ cơ thể mình tiếng cười he he vang lên làm anh chàng quay đầu lại tìm kiếm khi nhìn thấy ba kẻ không có ý tốt tiến đến anh chàng sợ hãi cầu xin dừng lại đi làm ơn các người đang làm gì thế Áo tím ngồi xổm trước mặt anh ta rồi liếm lưỡi đao, ta cũng đang tự hỏi, chúng ta đang làm gì thế, người Hàn Quốc à, ngươi đến từ vương quốc của những thợ săn hùng mạnh mà, nên ngươi phải biết chứ nhỉ. Chàng trai trong lòng rối loạn, a, à, mình chết mất, thậm chí còn chưa tham gia thí luyện mà bọn chúng đã đến cướp bóc thế này. Có tiếng hô to, xin hãy dừng lại đi, nữ tu nói lý lẽ với bọn chúng, các người, các người được phép làm điều này sao? Nếu các người không dừng lại, tôi sẽ tố cáo các người với cộng đồng đấy. Áo tím chứng hửng nhìn cô ta, hắn đứng lên, vậy sao, được thôi vậy nếu ánh mắt gã ta đỏ lên cô thấy chỗ cho hắn thì ta sẽ nghĩ đến việc dừng lại gã hoàn toàn không xem mấy người bọn họ ra gì nếu cô bỏ lại toàn bộ những vật phẩm của mình như ta đã nói ta sẽ để một trong số các người rời đi nữ tu hoảng sợ các các người đang nói gì thế bàn tay ác ma của áo tím vươn ra hay cô để tự tay ta làm thế có người đi ngang qua gã gã quay đầu lại nhìn hử ừ, han sung run dường như không quan tâm cho lắm đến chuyện diễn ra ở đây anh cứ thế tiến về phía trước áo tím bực dọc thằng khốn nào thế gã gọi này, mũ đen, Han Sung Jun hơi quay đầu nhìn lại. Anh bỏ mũ xuống, ngươi đang gọi ta à? Áo tím hồng hách, đúng rồi, mày đó, nhưng ánh mắt ba kẻ kia đầy nham hiểm, mày cũng là người Hàn nhỉ. Bọn chúng đồng loạt phóng công kích về phía nam chính. Han Sung Jun hơi nhíu mày, anh lạnh lẽo nói, tao chỉ muốn khiêm tốn thôi mà. Kỹ năng công phá mạnh mẽ được kích hoạt, kỹ năng khiên mana được kích hoạt, phong tỏa mana bị giải trừ, các chỉ số giảm 20% bị giải trừ, tê liệt bị giải trừ nam chính vung tay dựng lên khiên mana chắn đòn tấn công của đám kia tên áo tím kinh ngạc đến há hốc mồm han sung run lấy ra thanh kiếm từ tủ đồ anh và thế chuẩn bị phát động tấn công các ngươi khơi mào chuyện này đấy kích hoạt kỹ năng gia tốc thức thì nam chính như một cơn gió lướt qua bên người nữ tu ba tên kia run chân có ý định bỏ chạy áo xám hô to thiểm điện nhưng chưa kịp độc hết chiêu thức đã bị cắt ngang cổ áo xanh bị nam chính đâm xuyên qua ngực tên áo tím nhanh nhẹn hơn lùi ra sau rồi dựng lên băng thuẫn hai tên xanh xám bị giết trong phút mốt sung Jun phóng thẳng về phía tường băng anh vung mạnh nắm đấm băng thuẫn ngay lập tức nứt vỡ dưới tác động cực mạnh nữ tu cùng chàng trai chỉ biết há hốc miệng quan sát áo tím nhìn vết lõm trên băng thuẫn mà sợ đến ngã ngồi bên trong cuối cùng băng thuẫn không chịu được nữa liền vỡ tan áo tím gào lên chờ đã ta sai rồi làm ơn đừng lời nói còn chưa hết câu thì gã đã bị mũi kiếm đâm vào cổ họng hệ thống thông báo bạn đã hấp thụ linh hồn của người chơi hun Muzin bạn đã hấp thụ linh hồn của người chơi Lee che on hin bạn đã hấp thụ linh hồn của người chơi nam jun Huyen. Độ thông thạo đã tăng 6.4%. Chàng trai bị khống chế ban nãy đã điều khiển lại được cơ thể. Nữ tu ấy nấy, tôi xin lỗi, tôi đúng ra nên giúp sức, nhưng cuộc chiến đã kết thúc còn nhanh hơn tôi nghĩ, Sung run thoải mái, ổn mà, giờ cô có thể đi rồi, đừng lo gì cả. Cô gái cúi người chào tạm biệt, cảm ơn anh. Vậy, chàng trai thở phù một hơi nhẹ nhõm. Anh ta hỏi, có phải nào anh là một danh cơ không? Sung run đáp, ừ thì, cứ cho là vậy đi, anh nghĩ, sau cùng thì mình cũng đã từng luôn nằm trong top 10 mà. Anh chàng mừng rỡ. Tôi hiểu rồi, thật vinh hạnh khi được gặp anh, tôi còn sống là nhờ anh đấy, cảm ơn anh rất nhiều." Sung Jun cho rằng mình chỉ giúp cậu ta vì mình nghĩ bản thân cũng có thể gặp đe dọa, nên anh đáp, "Không vấn đề gì, giờ cậu có thể đi rồi." Anh quay người, vậy thì, chàng trai vội vã như muốn nói gì đó, "Ừm." Sung Jun nghi hoặc nhìn anh ta, anh ta đề nghị, "Những cái xác đó, làm ơn hãy đưa chúng cho tôi." Sung Jun khó hiểu, tại sao? Chàng trai bày tỏ, "Vì anh đã cứu tôi, nếu anh đưa chúng cho tôi thì đổi lại, tôi sẽ đưa anh một kỹ năng một cái miệng mở ra trong lòng bàn thay, hám thực, mấy cái xác bị hút vào bên trong. Chàng trai hài lòng lau mồ hôi, vù, thỏa mãn thật, sung du nhìn anh ta, đó cũng là một loại kỹ năng sao. Chàng trai vui vẻ thao tác trên cửa sổ trạng thái của anh ta, vậy tôi sẽ đưa anh một kỹ năng như đã hứa. Hệ thống vang lên thông báo, chấp nhận kỹ năng bổ sung từ quản trị viên hám thực, thiết dục đã được thêm vào một kỹ năng của cửa hàng. Sung Jun mở ra cửa hàng của bản thân, mình không ngờ lại có được thêm một kỹ năng khác. Chàng trai mô tả, đó là một kỹ năng có thể tạo ra đôi cánh ở sau lưng anh, cho phép anh có thể bay, anh có thể dùng nó ngay lập tức nếu mua nó bằng SB. Sung Jun cảm ơn anh ta, anh nghĩ, mình sẽ kiểm tra nó ngay khi trở về hàng chờ. Các thông báo liên quan đến quản trị viên vang lên, quản trị viên Bạch Hạc kiếm sư cảnh báo đừng tiếp cận thách đấu giả của ông ta, quản trị viên Hám Thực đang tức giận vì sự thiếu đạo đức kinh doanh này, quản trị viên Thiết Huyết Vương đang phàn nàn về những kẻ lang thang xung quanh khế ước giả, quản trị viên Hắc Quỷ đang xem cuộc cãi nhau tay ba này. Sung Jun cười trừ, kịch tính thật. Anh phán đoán, xem cách mà họ giành giật những thách đấu giả thì chắc chắn phải có thứ gì đó mà họ muốn từ những kẻ đó. Được rồi, mình đoán mình sẽ tìm ra được thôi. Sung Jun và anh chàng kia đi cùng nhau. Chàng trai giới thiệu, các khu vực công cộng được chia làm đấu trường, khu đấu giá và khu vực đánh bạc. Nhân tiện, có vài thông tin có thể sẽ hữu dụng cho anh đấy. Anh ta tiết lộ, hiện tại những thế giới thứ nguyên mà được biết rằng đã tiến hành xâm chiếm nơi khác là AZ, Võ Lâm và Kalian. Chúng là ba thứ nguyên duy nhất đang xâm chiếm thứ nguyên trái đất. AZ đề cao tinh thần hiệp sĩ, những kẻ thách thức ở Võ Lâm thì khá tương đồng, ngoại trừ một số hung dữ hơn. Sung Jun đoán vậy là hát hiệp sĩ đến từ AZ còn Bạch Hạc đến từ Võ Lâm, chàng trai nói tiếp, tôi nghe nói rằng Kalian là nơi ở của yêu tinh, tiên và thú nhân. Sung Jun tấm tắc, cậu biết nhiều đấy. Chàng trai cười tươi giói, tôi biết được chúng nhờ vào phiếu câu hỏi đấy. Hai người đi đến một tòa thành, chàng trai vui vẻ, a, à, chúng ta cuối cùng cũng đến được nơi công cộng. Sung Jun nghi hoặc khi anh ta vươn tay ra, dù không tốt lắm nhưng đây là danh thiếp của tôi. Nam chính nhìn thông tin trong danh thiếp, vậy cậu là quản lý đội của đội quản lý kẻ thách thức, thuộc hiệp hội thợ săn, chàng trai đề nghị nếu anh có tò mò về thứ gì cứ liên lạc với tôi. Hệ thống lớn phân cáo toàn khu, bạn đã bước vào khu công cộng, những trạng thái bất thường sẽ trở về lại bình thường và những thách đấu giả sẽ không được đấu với nhau. Chàng trai hưng phấn hô lên, "Ô, anh ta xoa tay, tôi nghĩ là chúng ta nên đi đến thẳng khu đấu giá." Sung Jun biểu thị, "À, được rồi, tôi cũng có một nơi cần phải đi." Chàng trai tò mò, "Ồ, anh đang định đi đâu thế?" Han Sung Jun tràn đầy hưng phấn, "Đấu trường." Hệ thống thông báo, "Chào mừng đến với đấu trường." tiếng mắng chửi tức giận đan xem hò reo ăn mừng của người xem không ngừng xuất hiện a à, sao tên khốn này có thể thua chứ lỗ to rồi hắn lại thua nữa ha 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 tôi đã có được một kỹ năng sung du nhìn quanh đây là đấu trường sao mình cảm thấy có giống khu cá độ thể thao hơn quản trị viên hắc quỷ nói rằng điều này làm ông nhớ lại những ngày xưa đẹp đẽ quản trị viên thiết huyết vương quay đầu khỏi đấu trường trong chán ghét quản trị viên bạch hạc kiếm sư đang hào hứng vì bầu không khí của đấu trường sung du nhìn khu vực có đặt ghế tượng hừm, mình có được ngồi đó không nhỉ anh tiến đến thoải mái ngồi lên ghế hệ thống đấu trường đang được kích hoạt lựa chọn giữa cá cược và chiến đấu nam chính không hiểu cho lắm cá cược và chiến đấu anh nhấn vào trợ giúp hệ thống giải thích một đấu trường được chia làm hai hệ thống cá cược và chiến đấu hai nếu bạn chọn cá cược bạn có thể đặt cược vào những người tham gia chiến đấu 2.1 bạn có thể thua lỗ hoặc kiếm được điểm phụ thuộc vào kết quả của thách đấu giả mà bạn đã đặt cược nam chính nghĩ mình đoán là những người phía sau đều là người cá cược 3. nếu bạn chọn chiến đấu bạn có thể đấu với những thách đấu giả khác để nhận phần thưởng ba chấm một. Một khi trận đấu được xác nhận, tên thật và xếp hạng của mỗi người sẽ được tiết lộ. 3.2, trận đấu chỉ được xác nhận khi bạn đã đặt cược vào loại phần thưởng như là kỹ năng, vật phẩm hoặc quyền hạn. 3.3, bạn sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng với những đối thủ mà bạn phải đối đầu. 3.4, một khi trận đấu được xác nhận, bạn sẽ có thể chiến đấu trong đấu trường. Trận đấu sẽ kết thúc nếu một người đầu hàng và bạn sẽ được trả về đúng nơi mà bạn đứng trước khi vào trận đấu. Mình đoán là nó sẽ tự động dịch chuyển mình vào đấu trường một khi trận đấu được xác nhận. Dù sao, nói tóm lại mình đoán điểm nhấn của đấu trường là những phần thưởng như vật phẩm kỹ năng thẩm quyền anh nhấn vào màn hình vậy thì để xem có phần thưởng nào vừa mắt mình không người xung quanh xôn xao đó có phải là catherine hỏa ngục phủ thủy không đó là một thợ săn mỹ nổi tiếng phải không oa à, từ đó giờ tôi chưa từng thấy cô ấy ngoài đời lần nào cô gái tên catherine không quan tâm đến xung quanh cho lắm cô ta chán nản không có ai thách đấu với mình có phải vì mình đã thắng quá nhiều không nhiều người sẽ thách đấu hơn nếu hồ sơ trận đấu không được hiển thị đấy hồ sơ của cô ấy ghi chép Catherine Bennett, trực thuộc khu vực Mỹ, xếp hạng 6, phần thưởng kỹ năng bão kiếm cấp C cộng, số trận thắng 17, số trận thua 0. Hệ thống của cô ấy thông báo, quản trị viên bậc thầy của lửa cười khúc khích, nói rằng những kẻ khác quá tệ, Catherine cũng nghĩ thế, phải, mình đoán ở đây toàn mấy kẻ hèn nhát thôi, chán thật. Cô quyết định, thay vì lãng phí thời gian thì mình nên rời khỏi đây thôi. Đúng lúc này có thứ làm cô chú ý, bạn đã nhận được một lời mời thách đấu, Han Sung Jun, trực thuộc khu vực Hàn Quốc, xếp hạng 3, phần thưởng, kỹ năng quỷ sát nhân cấp C trừ, số trận thắng không, số trận thua, không. Catherine bất ngờ, Han Sung Jun, anh ta chọn mình mặc dù trước đó chưa tham gia một trận nào. Cô gái lộ ra biểu cảm thích thú, thú vị. Hệ thống thông báo, trận đấu đã được xác nhận, bạn đang được dịch chuyển đến đấu trường, hai thách đấu giả chạm mặt nhau. Catherine lên tiếng trước, tôi thích sự dũng cảm của anh, nhưng anh nên cẩn thận hơn khi lựa chọn đấu thủ đấy. Sung Jun không đáp lại, Han Sung Jun với Catherine Bennett, trận đấu bắt đầu, ánh lửa trên người cô gái bốc lên. Cô ta cao ngạo, Hãy nghĩ đây là một bài học kinh nghiệm nhé. Một quả cầu lửa được tạo ra, kích hoạt thẩm quyền, hỏa diệm khai sinh. Sung Jun chăm chú quan sát, móng vuốt giáp của Katherin chỉ về trước. Hỏa diệm khai sinh phóng đến hướng cô ta chỉ định. Khi hỏa cầu đến gần thì Sung Jun mới bật người tránh đi. Nhưng bất ngờ là hỏa cầu lại đuổi theo quỹ đạo di chuyển của anh. Ánh lửa nóng cháy chiếu dọi trên gương mặt anh. Katherin kiêu ngạo, kết thúc rồi. Kích hoạt thẩm quyền bậc thầy kiếm khí, một đường kiếm cắt đôi hỏa cầu. Nó bị chia làm hai phần bay về hai phía bên người Sung Jun ánh lửa nổ tung sau lưng anh catherine mở trong mắt kinh ngạc lửa nóng tan đi để lại màn khói cuộn lên sung jun nhắc lại một bài học kinh nghiệm hả à, anh chỉ kiếm về cô ta tôi sẽ là người đưa nó cho cô Dừng trúc phát ra tiếng xào sạc êm tài tiếng nước đổ xuống làm bánh xe nước xoay tròn có người đang thưởng thức trà nóng trước mặt người này là thủy lăng kính hình ảnh bên trong là thách đấu giả han sung jun người này hơi bất ngờ không ngờ là chưa gì mà ngươi đã thông thạo kiếm khí rồi ngón tay vuốt ve chim nhỏ đang đậu trên vai người này có lẽ chính là bạch hạc kiếm sư cho cậu ta một đặc kỹ xin đúng là một ý tưởng xuất sắc mà từ giờ trở đi mình cần phải nhanh chóng chiếm được cảm tình của người thách đấu này nhanh hơn những người thách đấu còn lại bạch hạc kiếm sư nhìn theo tiểu điểu bay lên cao thách đấu giả này có lẽ có thể giải quyết được ân oán mà mình không thể tự thân làm được gương mặt sung run được ánh lửa chiếu rọi ba hỏa cầu đồng thời phòng về phía anh kích hoạt kỹ năng gia tốc tức thời sung run bật người nhảy lên đám hỏa cầu đuổi theo phía sau nam chính ở trên không trung chém đôi hai hoa cao gần mình nhất sau đó anh giải quyết cái thứ ba xuất hiện sau lưng chẳng may thay hai vạt áo choàng của anh bị lửa bén lên sung run giật mình quay lại nhìn ố anh đáp xuống đất hai tà áo phía sau đã bị đốt một đoạn dài không có đặc ân của gió nên mình không thể phát huy tối đa hiệu ứng của áo choàng catherine tạo ra một đống hỏa cầu cô ta chế diễu anh nghĩ anh có thể chịu đựng được bao lâu nữa quản trị vương thiếu huyết bạo vương đang thích thú xem những ngọn lửa quản trị viên bạch hạc kiếm sư đang rất mong đợi ở bạn quản trị viên ác quỷ bóng đêm đang cười rất to trong khi xem những ngọn lửa Catherine phóng ra những quả cầu lửa, sung run vung kiếm chém đôi một hỏa cầu, hệ thống nhắc nhở, 3 phút kể từ khi kích hoạt đặc kỹ bậc thầy kiếm khí, tỷ lệ tiêu thụ mana tăng 6%. Quả cầu thứ hai bị bổ đôi, 4 phút kể từ khi kích hoạt bậc thầy kiếm khí, tỷ lệ tiêu thụ mana tăng 8%. Sung run nhíu mày, trận đấu càng kéo dài sẽ càng bất lợi cho mình. Anh thay đổi phương thức tác chiến, hấp thụ linh hồn của người thách đấu Baek Sun để tăng vĩnh viễn các chỉ số. Trí lực tăng 2 điểm, tốc độ tăng một điểm, sức mạnh tăng 3 điểm, ma lực tăng 3 điểm, sức chống chịu tăng 2 điểm. Hấp thụ một trong những kỹ năng của thách đấu giả Bách Xuân Ha, đạt được kỹ năng lôi kiếm khí cấp B, kỹ năng lôi kiếm khí cấp B, độ thành thạo 0%, mô tả, kỹ năng thần thánh của lôi phái, hiệu ứng cơ bản, khi vận kiếm khí, thanh kiếm sẽ được bao phủ bởi sấm sét, không thể sử dụng nếu không có kiếm khí, hiệu ứng bổ sung, khi kích hoạt tăng cường kiếm khí, cho phép người dùng thi triển đòn tấn công chí mạng. Sung Jun kinh ngạc, ồ là lôi kiếm khí sao, đòn chí mạng à, nghĩa là mình có thể bắn kiếm khí sao? Ca nhắc nhở, anh chắc chắn là anh có thời gian mất tập trung sung run sừng sốt trên đầu anh đã hình thành vòng tròn mũi tên lửa bọn chúng ồ ạt bắn xuống sung run trước tiên chỉ có thể chạy thoát thân hai mũi tên lửa phòng đến trên đầu anh nam chính một tay cắt phăng một mũi tên tay kia anh bắt lấy mũi tên còn lại kích hoạt kỹ năng sung huyết lòng bàn tay bị thương do trực tiếp chạm vào mũi tên lửa được chữa trị sung run giơ ngang thanh kiếm nhìn hỏa cầu đang phóng tới đây là lần đầu nên mình không biết có được không kiếm khí bao bọc thanh kiếm nhưng không thử thì làm sao biết được kích hoạt đặc kỹ bậc thầy kiếm khí kích hoạt kỹ năng lôi kiếm khí sung run vung tay chém mạnh thanh kiếm một luồng kiếm khí bắn ra kiếm khí như vũ bão cắt đôi hỏa cầu cũng chưa tiêu tan mà vẫn tiến về phía trước catherine vội vàng hô to khiên phép lôi kiếm khí cắt mạnh lên khiên phép của cô ta sau một hồi chống chịu thì cuối cùng lôi kiếm khí cũng không phá tan được lớp khiên phép catherine suy nghĩ vận chuyển phản công ngay lập tức nhưng sung run đã chĩa mũi kiếm vào cổ cô ta từ lúc nào catherine không còn lựa chọn nào ngoài nhận thua vù anh mạnh đến khó tin đấy tôi chịu thua. Hệ thống công bố, thách đấu giả Catherine đã đầu hàng, bạn đã chiến thắng, đạt được phần thưởng kỹ năng bão kiếm C+. Bạn sẽ được dịch chuyển đến khu vực chung của tầng 10, Sung Jun quay trở lại ghế ngồi. Anh híp mắt, vì mình coi đây giống như là một dịp để luyện tập sử dụng kiếm khí nên mình đã nâng tay nhưng cô ta khá mạnh đấy, vì cô ta mà áo choàng của mình bị cháy rồi. Anh gõ gõ trên màn hình, Catherine Bennett, mình sẽ ghi chú lại. Bảng thông tin hiện ra, kỹ năng bão kiếm hạng CE+, độ thành thạo không, hiệu ứng cơ bản, kích hoạt khi đâm, tốc độ tấn công sẽ tăng gấp 3 lần, hiệu ứng bổ sung. Khi được kích hoạt, có 30% khả năng thuộc tính phong sẽ được thêm vào thanh kiếm, tăng mạnh tốc độ di chuyển, sung dung gì một tiếng. Anh thất vọng, mình đã nghĩ nó là kiếm pháp gì cao siêu lắm, ai ngờ chỉ là đâm một phát thôi á, bị lừa rồi. Thông tin của anh được cập nhật, liên xe bảng xếp hạng Hàn Quốc, hạng 3, thắng một thua không, sung dung nghĩ, cuối cùng cũng được một trận thắng. Đây mới chỉ là khởi đầu, mình cần tăng tiến sức mạnh hơn nữa, thế là anh lựa chọn tiếp tục thách đấu, trận đấu đã được xác nhận, dịch chuyển đến đấu trường. Han Sung Jun với Owaki, Juji, trận đấu bắt đầu, Sung Jun đánh giá đối thủ của mình, hạng 11 ở xe vừa của Nhật Bản à. Thanh niên Juji này chưa gì đã không được lịch sự cho lắm. Tôi rất mong đợi trận đấu này vì anh xếp thứ ba Hàn Quốc, nhưng anh nhìn rách dưới giống như là ăn mày vậy, tôi cho là trình của anh cũng kém cỏi như vậy thôi. Han Sung Jun mỉm cười, Juji nhíu mày, có gì mắc cười vậy. Han Sung Jun không nể nang đáp, tôi thấy hài hước vì anh cũng có suy nghĩ giống tôi, Juji chưa gì bị khịa câu đã tức đến nghiến răng nổi gân. Cái hắn ta không nhịn được phát động tấn công tên khốn này mũi thương trong tay hắn ta đâm đến sung run như người tránh đi anh hơi thất vọng hửm ừ, hạng 11 của nhật chỉ có vậy thôi sao khóe miệng anh nhếch lên chắc là mình đã dở nên mạnh hơn rất nhiều rồi anh một đòn hạ gục tên juji có vẻ trận này dễ ăn rồi hệ thống thông báo thách đấu giả owaki juji đã nhận quá nhiều sát thương bạn đã chiến thắng tiếp sau đó sung run liên tục tham gia vào thách đấu ha chỉ có vậy thôi sao đối thủ của anh bị hạ gục hệ thống thông báo bạn đã chiến thắng Trận tiếp theo, bạn đã chiến thắng. Bạn đã chiến thắng. Hệ thống thông báo, bạn đã đạt được danh hiệu bậc thầy chiến đấu, sức mạnh tăng 2 điểm. Tại Trung Quốc, trong một khu rừng trúc, có người đang ngồi trên một tảng đá tu luyện, NGUOI hầu đứng ở gần đấy. Người đang tu luyện mở mắt ra, có chuyện gì? Hắn ta giọng nói lạnh nhạt, ngươi vừa nói trưởng lão Bách Sung Ha đã chết sao? Người hầu đáp, đúng vậy, thưa thiếu chủ. Gã báo lại, lời cuối cùng của ngài ấy trước khi chết là, có một nơi được gọi là chiều không gian trái đất đã liên kết với chiều không gian của chúng ta gần đây, và ngài ấy đã cố xâm nhập tầng không gian đó. Âm thanh kỳ lạ vang lên khiến người hầu dừng lại, chắc là nó đã đến rồi. Từ trong rừng trúc xuất hiện bóng dáng mơ hồ, một con quái gầm rú kinh thiên động địa, người thanh niên ngồi trên tảng đá hừng một tiếng. Con thú từ sau lưng anh ta đi đến, thanh niên hờ hững, đã 5 năm kể từ lúc ta tạm nghỉ leo tháp rồi sao? Bàn tay anh ta vươn ra, trên đó xuất hiện luồng khí màu đỏ nhạt. Thanh kiếm cắm trên tảng đá rung rung như đang đáp lại lời kêu gọi. Con thú to lớn hung dữ vồ đến người thanh niên, hắn ta nhảy lên cao trước khi con quái thú phá hủy vị trí ban đầu hắn ngồi thanh niên ở trên không xoay người con thú gừ gừ khó hiểu ánh mắt chàng trai sắc bén thanh kiếm trong tay hắn ta đâm mạnh xuống chính giữa đỉnh đầu của con thú khi áp kinh khủng từ chiêu thức của anh ta phát ra người hầu đứng một bên chăm chú quan sát dễ dàng áp đảo một sinh vật thần thoại như vậy võ công của thiếu chủ đúng là mạnh đến mức khiến người ta sợ hãi mà vị thiếu chủ trẻ tuổi rút thanh kiếm khỏi đầu con thú đã chết lẻ lưỡi chiều không gian trái đất hả nghe vui đấy hắn ta hưng phấn ra lệnh bằng mọi giá hãy tìm được kẻ đã giết Bexunha. Sung Jun bước ra từ cánh cổng, bạn đã vào phòng chờ tầng thứ 10. Anh nằm phịch lên giường, sung jun thoải mái, ha, sự mệt mỏi của mình đã biến mất rồi. Anh mở ra cửa sổ trạng thái. Anh hí hửng, dù không ngờ đến chuyện này, nhưng mình đã có được thêm một đặc kỹ mới rồi. Thiết dực cấp C+, cộng, giá trị 1500 SB, mô tả: một đặc kỹ cho phép bạn sử dụng ma thuật để tạo ra những cái cánh thép giúp bạn có thể bay với tốc độ cao. Để duy trì cánh, bạn cần liên tục truyền mana cho chúng, khi bạn không có đủ mana những cái cánh sẽ tự động biến mất sung hôn hưng phấn một kỹ năng có thể làm mình bay chỉ tưởng tượng thôi đã làm mình vui sướng rồi nhưng anh nhìn số dư của bản thân vấn đề duy nhất là mình chưa thể mua nó ngay bây giờ vì không còn đủ điểm sb nữa tạm thời bỏ qua chuyện này đã được rồi giờ thì mình nên bắt đầu tổng hợp thôi một loạt các cửa sổ hiện ra đặc ký độc nhất kỹ năng tổng hợp đã được kích hoạt kỹ năng tổng hợp đã hoàn thành một kỹ năng mới đã được tạo ra một kỹ năng mới đã được tạo ra một kỹ năng mới đã được tạo ra một kỹ năng mới gương mặt của nam chính được rọi sáng bởi các kỹ năng mới sau một tiếng chăm chỉ thì tóm gọn lại các kỹ năng mà mình tạo ra là đây phòng thủ khiên phản đòn cấp b tốc độ di chuyển mật ảnh độ cấp c cộng tốc độ tấn công loạn kiếm chiến vận cấp c cộng một trong số chúng là kỹ năng phòng thủ bậc b kỹ năng khiên phản đòn đã được kích hoạt một tấm khiên chắn được mở ra sung run trầm trồ ổ lên bạn đã tiến vào tầng thứ 10 của tháp thí luyện mức độ khó chủ đề của thí luyện lần này là hợp tác thời gian còn lại 3 giờ điều kiện hoàn thành ngăn chặn sự phục sinh của hắc ám phệ vương trong thời gian quy định điều kiện thất bại toàn đội bị tiêu diệt trước khi thời gian kết thúc phần thưởng hoàn thành thuốc tăng thông thạo kỹ năng cấp b cộng hình phạt nếu thất bại chết mặt đất được bày ra một pháp trận trong pháp trận có bốn canh cổng những thành viên của đội sẽ được chỉ định dựa theo xếp hạng cá nhân chỉ định thành viên đội đã hoàn thành xếp hạng của các đội đã được liệt kê danh kinh xếp hạng một kim xe ung hun danh kinh hạng hai ô chun xe ốc danh kinh hạng ba thợ săn danh kinh hạng sáu hoàng tử u buồn hệ thống nhắc nhở 30 phút thời gian gia hạn đã được thêm vào thời gian gia hạn sẽ không bị tính vào thời gian dùng để hoàn thành thử thách. Trong thời gian này, hãy cùng nhau chuẩn bị để đánh bại quái vật boss Người thứ nhất phàn nàn, đây là một trong những thí luyện hợp tác nhỉ, phiền phức thật. Người thứ hai chạy đến chỗ anh ta, Ừ, anh sẽ ung hun, anh cũng đang leo tháp à? Sung Du nhận định, ồ, họ là những người xếp hạng 1 và 2, có vẻ như họ đã quen biết nhau ở mấy thí luyện khác rồi. Hạng 1 hạng 2 nói chuyện cười ha ha rất thân thiết, bỗng nhiên có tiếng la to. Hạng 6 chỉ tay, mày là cái gã mà tao đã gặp ở tầng 4, người hắn chỉ chính là Han Sung Jun. Hạng một hỏi, hai cậu đã gặp nhau ở tầng trước rồi à? Nhìn biểu cảm của cậu kia thì chắc lần gặp trước không suôn sẻ nhỉ? Hạng sáu ôm người run rẩy như đang hoảng sợ tột độ. Anh đúng đấy, chúng tôi đã gặp nhau ở tầng 4 tổng một thí luyện hợp tác, đó là nơi mà tên khốn thợ săn này đã giết người liên tục để tăng sức mạnh cho hắn. Người chơi hoàng tử u buồn, bên trong hắn ta đang nở nụ cười xấu xa. Cuộc sống thường này của xe ung run chỉ toàn là lừa dối người khác. Hắn cố tạo nên xung đột bằng cách đặt những người khác vào vị thế chống lại nhau, rồi dùng thời gian đó độc chiếm các phần thưởng, đó là chiến thuật sinh tồn mà hắn ta đã xây dựng lên. Và nó thật sự có hiệu quả với một nơi hoàn toàn khác như trong tháp thí luyện. Quản trị viên chú hề gian xảo đang cười lớn vì sự gian trá của khế ước giả, số 6 cùng âm thầm cười âm hiểm. Hắn ta nhìn sung run rồi nghĩ, nhìn cái biểu hiện cứng ngắc của hắn kìa, trông như hắn bị tâm thần không bằng, mình có nên thêm chút gia vị không nhỉ? Sung run lên tiếng, anh tôi là anh đã hiểu lầm gì đó rồi, số 6 tiếp tục đổ tội, và hơn nữa, hắn thậm chí còn giết đồng đội của mình một cách tàn nhẫn đấy. Sung Jun lần đầu tiên gặp tình huống này nên có hơi bối rối. Này, anh kia, anh đang nói cái gì vậy hả? Một cây búa được lấy ra. Nó là vũ khí của người hạng một. Thay vì có bốn người mất đoàn kết, tôi nghĩ ba người hiểu ý nhau là đủ rồi. Thí liền của tòa tháp không phải là nơi đơn giản đâu. Ánh mắt anh ta sáng lên. Ai đang nói thật đây? Kẻ dối trá sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Sung Jun nghĩ nếu tình huống trịch hướng và mình phải chiến đấu với cả ba tên này cùng lúc thì có lẽ đó sẽ là tình huống tệ nhất hạng hai phân xử mọi người thư giãn một chút đi anh ta có ý kiến Hoàng tử U buồn, anh đã nói rằng đã gặp Thợ săn ở tầng 4, có phải không? Hạng 6 khẳng định, "Vâng, đúng vậy." Hạng 2 nói, "Vậy thì anh chắc phải biết tên thật của Thợ săn nhỉ, bởi vì từ phòng chờ tầng 5 thì hệ thống biệt danh mới được áp dụng mà, trong khi hai anh lại gặp nhau ở tầng 4. Nếu Hoàng tử U buồn có thể nói ra tên thật của Thợ săn, vậy tình huống này cũng xem như xong rồi." Hạng 6 ngập ngừng, "Chuyện đó, tên thật của Thợ săn là..." Hắn ta nói với giọng khẳng định, "À, tên thật của hắn là Ly Min, Nội tâm của hắn đang cười biến thái, "Phải rồi, sau cùng thì ở đây làm gì có cách nào để xác thực tên đâu chứ? hạng hai hỏi. anh Lee Chao Min, anh có gì để nói không? Sung Jun cười gần. ha, chuyện này hết vui rồi. anh móc từ trong cổ áo ra một sợi dây. Han Sung Jun bằng chứng đầy đủ. đây là giấy phép thợ săn của tôi. anh thầm thấy may mắn. mình chỉ vô tình cầm nó khi trở về trái đất thôi, nhưng không ngờ lại có thể dùng nó trong tình huống này. tên của tôi là Han Sung Jun. tên hạng 6 hiển nhiên không ngờ đến tình huống này. hạng một nắm chắc cây búa của mình. vậy thì coi như đã quyết định được kẻ nên bị loại bỏ rồi hạng sáu lùi về sau mọi chuyện tệ rồi đây sự cười nhạo xuất hiện quản trị viên chú hề gian xảo tặc lưỡi trước sự vụng về của khế ước giả của mình quản trị viên bậc thầy đối chiến đang cười trước cuộc nói chuyện của bạn quản trị viên người tìm kiếm sự gian dối đang vui vẻ vì kết quả từ sự nhỏ nhanh của bạn quản trị viên người theo dõi bóng đêm đang cười vào kết cục của bạn sắc mặt hạng sáu tái mét mẹ kiếp mình chơi ngu rồi Han sung run cản lại tôi xin lỗi nhưng tôi muốn tự mình xử lý tình thế này bây giờ tôi thực sự rất bực mình đấy hạng nhất nhìn anh một lát rồi đồng ý được thôi Tôi sẽ để cậu tự lo." Hạng 6 bất ngờ, "Cái gì? Chỉ một trong số chúng tiến đến thôi à?" Hắn ta cười hưng phấn, "Ha, thằng ngu, vẫn còn hy vọng nếu mình có thể giết hắn. Kể cả chúng có ghét mình đi nữa, vì quá khó để hai người có thể vượt qua thí luyện bốn người, nên chúng sẽ chẳng làm được gì mình cả." Han sung run lạnh giọng, "Mày đã nói ra rất nhiều lời thú vị đấy, giờ mày nên chịu trách nhiệm với lời mình nói thôi nhỉ?" Hạng 6 mặt dày vô đối, "Trách nhiệm? Tao không biết thứ đó là gì đâu." Hắn lấy ra một quyển sách ma pháp, "Ta chỉ quan tâm đến sinh tồn thôi. Ngoài ra, mày không phải người duy nhất có sức mạnh đâu hắn ta phát động tấn công hệ thống thông báo dây leo của linh hồn đầm lầy đã quấn quanh chân bạn sung run bị đám dây leo giữ lại nhưng rất nhanh nó bị phá giải kỹ năng kháng mana đã được kích hoạt dây leo của linh hồn đầm lầy đã hoàn toàn biến mất han sung run phóng về phía hạng 6. anh vung mạnh kiếm hạng 6 tạo ra một tấm khiên phiền phức thật may có cả kháng mana à thanh kiếm của nam chính bổ mạnh xuống tấm khiên tạo ra lực xung kích mạnh đất đá dưới chân bọn họ nứt toạc rồi đẩy lên hạng một nói tốt hơn thì ta cứ nên giữ khoảng cách với họ hạng hai kêu la ể nhưng em thích ở đây để cảm nhận trận chiến cơ anh à hạng một túm cổ áo cậu ta kéo đi cẩn thận không thừa nên đừng rên gì nữa hạng hai khóc dòng không thể phản kháng hích chỗ ngồi hàng trước vẫn tốt hơn mà hạng sáu gầm lên chết đi tên khốn hắn phóng ra những quả cầu ma thuật ha sung run luồn lách tránh đi toàn bộ anh cuộn chặt nắm đấm ừ cú đấm cách khí nện vào trên eo của hạng sáu khiến hắn kêu to a à, cho dù đang đau đến toát mồ hôi thì hắn vẫn cười sung sướng có vẻ như thợ săn đã biến thành con mồi rồi nhỉ Sung Jun di chuyển tầm mắt, ừ, bốn quả cầu ma thuật tập trung lại trên đỉnh đầu anh đang tụ sức mạnh vào một điểm. Sung Jun biết sắp có chuyện gì đó, những quả cầu mà hắn đã hắn lúc nãy, luồng sức mạnh tụ lại đánh xuống người nam chính. Hạng sáu tay ôm eo miệng cười ha ha, lúc nãy mày còn thể hiện mà, giờ nhìn mày mà xem, tên khốn. Nhưng rồi nụ cười của hắn tắt ngúm, ừ, cái gì? Kỹ năng khiên phản đòn đã được kích hoạt, nguồn sức mạnh kia tan đỉ để lộ Han Sung Jun không chút xây xước. Khiên phản đòn cấp B, thông thạo 0%, tác dụng cơ bản một khi tên kỹ năng được ghi nhớ bạn có thể triệu hồi một lá chắn đỏ tạo ra từ sức mạnh ma thuật tác dụng bổ sung 25% sát thương do lá phép nhận sẽ được hấp thụ và giải phóng trong một đòn Han Sung run hạ phương hướng của tấm khiên ra trước mặt sao lại bất ngờ thế đây chỉ mới là bắt đầu thôi mà à. công chúa xô đi cho mày đầy tức giận chuyện gì thế này hắn dễ dàng chặn được kỹ năng đó nam chính không hề dừng lại mà vẫn phóng lên khâu trung bằng tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc công chúa xô đi nghiến răng phóng ra một quyển sách nhỏ kèm theo một tiếng chật bất lực nam chính chạy về phía ngọn núi đá khổng lồ kia anh vung kiếm chém mạnh vào những tảng đá thô lớn bỗng nhiên một tiếng gọi truyền đến anh sung jun anh có biến thách đấu giả han sung jun là ai không người còn lại cũng đứng sánh vai cùng anh ta đáp lại không tôi chưa từng thấy ai giống anh ta trong hàng ngũ thợ săn bậc cao vì anh không biết anh ta nên khả năng cao anh ấy chỉ là một người bình thường nhưng liệu có thể là như vậy không khi chúng ta quan sát anh ta chiến đấu cậu ấy có thể không phải là một thợ săn bậc cao nhưng có điều chắc chắn tôi có thể nhìn thấy và điều đó khá là bất ngờ Han Sung Jun còn chưa tung hết sức của mình đâu. Tôi nghĩ là, có thể thực lực cậu ấy ở ngang tầm với tôi. Thực lực anh ta cao đến vậy sao, mặc dù thứ hạng của anh ấy trong bảng xếp hạng thấp hơn ta hai bậc. Đó chỉ là một giả định, nhưng nếu ở những cuộc thí luyện từ trước tới giờ, cậu ấy không hề dựa dẫm vào đồng đội, thì có thể cậu ta đã bị đánh giá thấp hơn so với thực lực của mình. Han Sung Jun lúc này mạnh mẽ đâm kiếm xuống. Ngay lập tức cuốn sách của cô ta và khiến cho cánh tay của cô ta bị chém đến tóe máu. Công chúa xô đi vội vàng lấy tay còn lại che lên hết thương của mình và ngẩng đầu lên trời hét lớn một cách đau đớn. A a a, cô ta để ý đến lưỡi kiếm ngắn phát sáng trong tay của Han Sung Jun. Kim Sung Hun đứng phía xa quan sát cậu ta thì cũng bất ngờ, thật bất ngờ, cậu ấy không giết mà áp chế đối thủ một cách vô cùng điềm tĩnh. Công chúa xô đi khụy trên mặt đất buông lời cầu xin, chờ đã. Nếu cậu giết tôi thì sẽ không thể sống sót khỏi cuộc thí luyện này. Nghĩ kỹ đi, cuộc thí luyện này bao gồm bốn người hạng nhất. Đây là tháp thí luyện, mục đích để sinh tồn liệu họ có để cho nó dễ đến mức cậu có thể vượt qua dù thiếu đi một người hay không han sung jun không nói gì anh chợt nhìn lên ngọn núi cao phía sau trên sườn núi đó có hai người đang đứng quan sát chúng tôi sẽ không can thiệp cứ làm tùy ý cậu lúc này công chúa xô đi trên mặt đất lại lộ ra ánh mắt có năm phần nguy hiểm cô ta vung ra thanh kiếm đỏ của mình hướng đến phía người của nam chính han sung jun đã thực sự tức giận vì bị đánh bất ngờ nhưng anh cũng rất nhanh tránh được sau đó gần giọng nói tên khốn này ngươi định lừa ai nói rồi nam chính vung kiếm lên chém đứt đôi đầu của công chúa xô đi trong sự ngỡ ngàng của cô ta nhưng nó lại chỉ là một cái bóng còn công chúa xô đi thật sự đã nhanh nhẹn nhảy về phía sau lại có thông báo được hiện lên đặc tính lừa gạt được kích hoạt tất cả chỉ số được tạm thời tăng thêm 10. công chúa xô đi đau đớn đứng ở đó với một cánh tay vẫn còn đang nhỏ máu của mình khốn kiếp ta đã định giấu đi át chủ bài của mình cô ta lúc này trông thật sự là thân tàn ma dại hét lên một cách tức giận chết đi thằng khốn nói rồi cô ta vung kiếm đỏ của mình về phía này han run lại không hề có chút sợ hãi nào trên mặt anh ta là vẻ dương dương tự đắc nhìn đáng kinh ngạc anh tung ra một bảng khiên phong ấn che chắn đi xiềng xích nhưng những xiềng xích đó như có linh hồn nó nhận ra không thể tấn công trực diện nam chính nó đã biến hoa rất nhiều xiềng xích khác từ phía sau tiến đến chỗ han sung Jun kỹ năng nhã như gió được kích hoạt tốc độ di chuyển được tăng 40%, tiến trình cộng dồn kỹ năng hiện tại 4 trên bảy chỗ đứng của han sung Jun như có một vụ nổ lớn nhưng nam chính lại không hề có bất kỳ tổn hại nào công chúa xô đi tiến đến gần bảng khiên phong ấn kia trong sự ngỡ ngàng anh liền nói với anh ta so với việc chỉ có 3 người thí luyện, thì đồng hành với tên rác rưởi như ngươi còn nguy hiểm hơn nhiều. Công chúa Sodi đi hét lớn trong cơn điên dại, khốn kiếp. Màn hình lại hiện kỹ năng khiên phản đòn sẽ giải phóng sát thương tích lũy trong một đòn. Sau đó Han Sung Jun đã phóng ra chiêu thức của mình, mọi thứ sáng chói mắt không thể nhìn được. Áo choàng cũ của Bá Tước Ma cà rồng A trừ tốc độ di chuyển cộng 8%, hồi máu phép cộng 10%. Một trong những chiếc áo choàng ưa thích của Bá Tước Ma cà rồng vùng Kalihan khi bị tấn công người dùng có thể tạm thời tạo một khiên chắn bằng máu bằng cách tiêu tốn thể lực hoặc một ít lượng máu hiện có. Thiên huyết ma kiếm B cộng, phản xạ cộng 7%, tốc độ tấn công cộng 10%, một thanh kiếm chứa danh, cũng là một trong những bảo vật được lưu truyền trong võ lâm huyết ma giáo, huyết khó bao trùm lưỡi kiếm và ma pháp chảy trong huyết quản của người sử dụng sẽ cộng hưởng với nhau. Han Dung Jun nhàn nhạt, 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 nhận lấy những bảo vật mới, hai món đồ này có vẻ ổn đó để sau nghiên cứu. Sau đó hai anh chàng đứng trên sườn núi quan sát cũng nhanh chóng nhảy xuống dưới đất. Ô Chun Sốc đưa một ngón tay ra dấu năm bờ oan, quao, wow, anh Han Sung Jun thật tuyệt vời, còn Kim Sung Hun thì hỏi, mọi chuyện xong rồi chứ? Nam chính đáp, vâng, nhờ có hai người, tôi đã có thể giải quyết xong xuôi. 10 phút nữa sẽ bắt đầu thí luyện tầng 10, tất cả thách đấu giả xin hãy chờ cuộc thí luyện sắp tới. Được rồi đi thôi, nói rồi họ di si chuyển ra khỏi khu vực thí luyện này. Cảnh chuyển đến một nơi có tượng đồng một con ngựa to lớn, một chiến binh dũng mãnh cưỡi nó. Họ nhìn bức tượng rồi nói, một bức tượng kỵ binh, nó to ghê, nó sẽ không sống dậy đâu nhỉ, ở trong tháp này thì có thể đấy gương mặt han sung jun không biểu hiện quá nhiều cảm xúc anh nhìn lên pho tượng khổng lồ kia mọi thứ trên bức tượng đều vô cùng sống động như thật họ lại tiếp tục đi trên quảng trường lớn anh chàng ô chun sốc lại giật mình ô lên một tiếng vì cảnh tượng trước mắt em nghĩ chúng ta đến nơi rồi trước mắt họ là một khu vực thi đấu vô cùng lớn với những bậc thang dẫn lên hành lang chứa đầy những bức tượng chiến binh khác nhau khung cảnh cổ kính và cũng có phần hoang vắng anh chàng kia thao thao bất tuyệt có ba bức tượng nữa chúng nó làm em cảm thấy có linh cảm xấu rồi anh chàng đó nhìn sang một bên có tượng bài lớn có lẽ là Hắc Ám Bạo Vương, đó là một pho tượng cực lớn đang ngồi trên ghế đại vương với tư thế hiên ngang của một người đứng đầu. Màn hình lại thông báo, thời gian nghỉ đã hết, thí luyện tầng 10 bắt đầu, thời gian còn lại sẽ giảm dần và quân đoàn Hắc Ám sẽ xuất hiện, hãy ngăn chặn sự hồi sinh của Hắc Ám đại vương. Lúc này xương xích trên chân của pho tượng chiến binh đã bị nới lỏng, hắn ta liền vùng dậy sau một giấc ngủ đến ngàn thu. Hắn ta nhảy phát xuống khỏi bệ đá, tiếp đất nhẹ nhàng xuống gần nơi ba người thách đấu giả bọn họ cùng với một thanh kiếm. Kim Sung Hun bước lên trước một bước, anh cầm cây búa dài của mình rồi nói: tôi xin phép làm nóng trước nhé, lâu không vận động rồi. Han Sung Jun đứng quan sát và im lặng nãy giờ, anh nói, là cái đầu. Ta phải ngăn không cho bọn lính canh đem cái đầu mà chúng mang theo sau lưng cho đại vương. Tốt, đơn giản thôi, Kim Sung Hun vẩy búa một cái phát ra một luồng khí xanh, vậy thì chúng ta sẽ đấu một với chúng. Anh bước đến, tên chiến binh kia cũng bước từng bước trên đôi chân đá của mình, hắn ta di chuyển nhảy nhót vô cùng linh hoạt. Chúc may mắn, họ lúc này thực sự chuẩn bị bước vào trận chiến. Han Sung Jun vung thanh kiếm ngắn của mình lên, mình sẽ hạ nó chỉ trong một đòn bằng kiếm khí tên chiến binh khổng lồ kia cũng không phải hạng xoàng anh ta vung kiếm của mình phát ra một luồng ánh sáng tím trông rất uy lực nam chính bay đến anh chém mạnh vào thanh kiếm của hắn nhưng cũng phải ngỡ ngàng vì không thu được bất cứ cái gì tên chiến binh đứng yên anh mới nhận ra là kiếm khí sao vậy ra đối thủ không dễ sơi lắm đâu liệu những người khác có ổn không nhỉ bên này kim sung hun cũng bị pho tượng chiến binh kia đánh bay trong vòng một nốt nhạc cảnh tượng nổ đất đá bay tứ tung xem ra là trận chiến khốc liệt một bên khác tên chiến binh cầm diều lớn đã nhanh nhẹn chạy về phía hắc ám đại vương thân ảnh đen xì lao bằng tốc độ tên lửa phóng đến làm nhiễu loạn sự tập trung của nó thân ảnh này chỉ làm bằng đá thôi chiến binh liền lấy diều đối chọi lại khiến nó vỡ tung thành trăm mảnh kim sung hun cùng bàn tay băng và thanh búa dài của mình nhảy đến lũ khốn này bọn chúng đều thuộc cấp độ của một con boss rồi anh chuyển búa sang tay băng tiếp sức mạnh chiếc búa liền to gấp đôi đừng để mất cảnh giác tôi nghĩ người mất cảnh giác duy nhất ở đây là anh thôi anh kim à he he một chiếc mũ phù thủy xuất hiện ô chun sốc bắt lấy chiếc mũ và đội lên đầu mình một cách vô cùng ngầu anh còn nói lời có chút ghét bỏ cái mũ này nhỉ không hợp với ta lắm nên nói thực thì ta không muốn đội nó lắm cơ mà để ta phải đội cái mũ nực cười này lên đầu thì cũng đồng nghĩa với việc các ngươi chết chắc rồi tên chiến binh kia chạy đến ô chun sốc cũng nhanh chóng lấy ra cung tên và nỏ thần của mình ra ngắm chuẩn xác chiếc cung tên kia tỏa ra luồng ánh sáng tím mang theo yêu khí của anh mũi tên vung vút lao về phía trước tên chiến binh cũng hừng hực lao đến với đôi mắt đỏ hồng trông rất đáng sợ đúng là chiến đấu với một ma pháp sư thì đánh cận chiến là một phương pháp dễ hiểu anh lại vung lên một chiếc đao lớn sáng đỏ trông rất nguy hiểm ô chun sốc đưa một tay ra vung chiếc đao lớn lấy đà nhưng cái đó chỉ áp dụng khi chiến đấu với mấy tên ma pháp sư bình thường thôi han sung jun cũng nhận ra sự uy lực của anh chàng kia ồ do trước giờ chỉ toàn thấy mấy tên thách đấu giả yếu nhất nên giờ khi thấy được bọn họ làm máu mình sôi cả lên vì thích thú mình chỉ cần làm thật tốt vai trò của mình thôi tên chiến binh vung chiếc kiếm ánh sáng tím của hắn xuống đất nam chính nhanh nhẹn nhảy lên để tránh chiêu chỉ để lại mặt đất với những vết lõm đáng sợ đất đá viên to viên nhỏ cũng bay lên theo cuộc chiến căng thẳng của bọn họ. Han Sung Jun xoay người như một cơn lốc xoáy trên không trung, điều này khiến cho những tảng đá lớn cũng dần chuyển động theo. Sau đó anh dùng chân đá mạnh những tảng đá lớn đó, chúng cũng theo đó bay đến trước mặt của tên chiến binh kia. Màn hình lại hiện thông báo, kỹ năng phong nhã như gió đã được kích hoạt, tốc độ của mọi hành động đều được tăng thêm 50%, tiến trình số điểm cộng dồn của kỹ năng 5 trên 7. Sau đó nam chính hạ thấp thân người chạy thật nhanh về phía này, đôi mắt anh ánh lên sự nguy hiểm như một thợ săn thật sự. Anh nhanh chóng đi qua giữa hai chân của tên chiến binh, để lại hắn với thân ảnh cứng đờ. Hiện giờ bạn đang bước lên một bóng ảnh. Kỹ năng mật ảnh bổ C cộng đã được kích hoạt, điểm sức mạnh tạm thời sẽ tăng thêm ba. Han Sung Jun đã sẵn sàng tấn công tên chiến binh từ phía sau. Kỹ năng loạn đao kiếm kỹ C cộng đã được kích hoạt, tốc độ vung kiếm đã tăng 10%. Tiến trình cộng dồn của kỹ năng 5 trên 10. Kỹ năng lôi kiếm đã được kích hoạt. Nam chính bay lên khâu trung sau đó dùng kiếm ngắn của mình chém liên tiếp vào chiếc đầu được treo ở phía sau của tên chiến binh. Chiếc đầu tinh xảo đó ngay lập tức vỡ ra làm trăm mảnh. Kim Sung Hun ở bên này lạnh lùng nói hai chữ, lôi bộc. Một dòng sức mạnh to lớn vàng chói mắt được truyền đến phía dưới chân của tên chiến binh khiến cho hắn ngay lập tức phải buông rìu của mình mà ngửa người về phía sau. Hắn cũng như bị thiêu đốt mà nhe ra hàm răng với những chiếc răng nanh nhọn hoắt của mình. Xiềng xích trên vai hắn ta cũng không giữ nổi chiếc đầu đá phía sau, từng mảnh vụn cứ thế mà rơi xuống đầy mặt đất. Lại có một vòng xoay đỏ xuất hiện, đó chính là thanh rìu siêu dài của ma pháp sư Ô Chun Sốc, anh đang di chuyển nhanh như sóc dựa vào kỹ năng đặc biệt của mình. Anh ta đứng trên không trung vung mạnh chiếc rìu xuống trước mặt tên chiến binh, chiếc đầu kia lại bị xẻ làm đôi. Điều này khiến cho tên chiến binh đau đớn mà nghiêng đầu há miệng hét lớn một cách đầy tuyệt vọng. Sau đó ba bức tượng chiến binh cùng nhau bỏ chạy, Ô Chun sốc nhìn rồi nói một câu đầy trào phúng, "Ồ, chúng đang bỏ chạy à? Giờ khi đã phá hủy được phần đầu của Bạo Vương, chúng ta sẽ không cần phải lo về việc nó sẽ tái sinh nữa. Nếu vậy thì kết thúc chuyện này nhanh thôi nào." Họ cùng bay nhanh đến chỗ những pho tượng chiến binh đó. Han Sung Jun nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, tiếng vừa rồi là gì vậy? Ba pho tượng đó lại khựng lại với một tư thế rất kỳ cục, nam chính hoảng hốt mở lớn mắt hả à, ba tên chiến binh đứng xếp hàng trong một tư thế thấp dần trên tay là vũ khí nhỏ trông kỳ quái vô cùng con ngựa đá khi nãy trước cổng họ nhìn thấy cũng đã xuất hiện nó nhảy lên cao vút trên trời han sung jun cũng ngẩng mặt lên nhìn theo nó bức tượng ở chỗ cổng vào hồi nãy nó cùng với tên chiến binh trên lưng đã phi nhanh đến trước mặt của tên ma vương kia lúc này nam chính mới nhận ra được sự nguy hiểm của vấn đề anh yến răng dùng hết tốc lực để bay về phía ấy nhưng vẫn bị bỏ xa cả một đoạn dài đã là quá muộn để có thể bắt kịp rồi tên chiến binh trên lưng ngựa đã nhảy lên sẵn sàng đưa đầu của tên ma vương trở về nơi nó vốn thuộc về sẵn sàng cho việc hồi sinh ma vương ha Sung run dùng hết sức lấy đà vung kiếm của mình về phía bên này khi chiếc đầu chuẩn bị được lắp vào thân của ma vương thanh kiếm của anh đã kịp thời phi đến ngăn cản đúng lúc chiếc đầu đó bị vỡ vụn làm trăm mảnh chiếc vương miện vua vàng cũng theo đó mà rơi len canh xuống mặt đất trước sự ngỡ ngàng của tên chiến binh cưỡi ngựa hắn ta như phát điên đôi mắt phát điên trong cơn lửa giận hắn ta dùng hai tay ôm lấy đầu mình há lớn miệng mà hét ô chun sốc cười thoải mái tốt rồi Lúc này nam chính mới thở phào nhẹ nhõm. Tên chiến binh cưỡi ngựa kia lấy chiếc vương miện lên sau đó tự tay đội vào đầu mình. Hắn ta cầm chiếc kiếm của mình trên tay và chém mạnh vào cổ mình trong sự đau đớn tột độ, những tiếng rắc rắc vang vọng trong không gian. Cả ba người thách đấu giả bọn họ đều ngỡ ngàng, chúng ta cần phải ngăn chặn nó lại. Quả thực tên chiến binh đó đã làm một chuyện không tưởng, hắn đã tự bẻ chiếc đầu của mình xuống khỏi thân người, sẵn sàng để lắp chiếc đầu đó cho ma vương. Chiếc đầu nó khi được đặt vào thân ma vương thì đã có một dòng sáng màu đỏ tỏa ra mãnh liệt ngay lập tức một vụ nổ như bom phát ra đánh bay cả ba người bọn họ điều kiện cần đã được đáp ứng hắc bạo vương đang được hồi sinh han sung Jun nhìn theo thân ảnh to lớn của tên ma vương kia mà ngỡ ngàng ôi không mục tiêu đặc biệt xin hãy đánh bại hắc bạo vương nhờ có bất khả xâm phạm mọi sát thương đều bị vô hiệu hóa những người thách thức với chỉ số cao hơn bạo vương sẽ không có khả năng gây sát thương han sung Jun ngoài nghi một đặc kỹ sao mình chưa nghe một con quái vật có thể sở hữu đặc kỹ bao giờ hắc ám bạo vương triệu hồi ra thanh kiếm của mình sức mạnh của thanh kiếm hừng hực tôn trào nó chém một đường về phía ba người bọn họ lập tức tản sang hai bên nếu không đã bị chém thành thịt vụn han sung jun ổn định lại cơ thể đang trượt về sau của mình cái khả năng quỷ quái đó là gì vậy nếu việc gây sát thương là bất khả thi thì chúng ta chẳng làm được gì hết con hắc má bạo vương lù lù nhìn về phía anh han sung jun dường như cũng cảm nhận được tầm mắt của nó thanh kiếm to lớn trong tay nó chém xuống han sung jun cố gắng tránh đi nhưng ngang hông vẫn bị cắt trúng ư ừ, chết tiệt kỹ năng máu xám giúp anh trị liệu vết thương vì không thể xử lý xong sớm mọi việc nên nó thành a phiền phức như vậy đây anh chợt nhận ra gì đó khoan đã anh nhìn về mấy cái tượng đá cao lớn có lẽ hạng hai chạy đến chỗ nam chính anh sung run anh có ổn không đó hạng nhất cũng chạy đến tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách để tấn công tên bạo vương đó nhưng trước đó thì hãy xử lý mấy tên hiệp sĩ đó đi han sung run có ý kiến tôi có một yêu cầu cả hai người có thể chặn được đòn tấn công của tên bạo vương kia không hạng nhất thắc mắc chúng ta không thể gây sát thương lên cho bạo vương vậy nên không phải xử gọn lũ hiệp sĩ kia sẽ hợp lý hơn sao? Han Sung Jun kiên định. Tôi nghĩ đến một loại khả năng, một cách để đánh bại tên bạo vương kia. Hạng nhất trầm mặc một lúc như đang suy nghĩ xem có nên tin tưởng lời này không. Anh ta quyết định. Được rồi, chúng tôi sẽ tin cậu. Anh ta nhắc nhở, sẽ khá là khó cho chúng tôi để có thể cầm chân hắn, vậy nên đừng có tốn quá nhiều thời gian đấy. Thế rồi anh ta hô to, lên thôi. Chun xe ốc, cả hai xông về phía côn bạo vương. Vâng anh. Han Sung Jun thực hiện kế hoạch của mình. Được rồi. Anh nhìn về đám hiệp sĩ lũ các ngươi sẽ phải chơi với ta một lúc. Cây búa trong tay hạng một phát ra sấm sét. Anh ta sử dụng lôi bộc tạo ra trận sấm sét dày đặc đánh xuống son bạo vương. Hệ thống thông báo nhờ có bất khả xâm phạm, mọi sát thương đều sẽ bị vô hiệu hóa. Hắc ám bạo vương có lẽ là tức giận đến lác cả mắt. Hạng một cùng hạng hai lùi về sau. Quả như kỳ vọng, nó không có tác dụng gì. Đặc kỹ địa vị của một bạo vương đã được kích hoạt, đôi mắt còn bạo vương sáng lên khi tỏ lòng thành kính với bạo vương. Mọi chuyển động trước đó không được cho phép sẽ hoàn toàn bị giới hạn. Cơ thể hạng nhất với hạng hai nặng nề sụp xuống, a, à, con bạo vương chém mạnh đến, kiếm khí từ đòn tấn công của nó một đường phá hủy cắt đến chỗ hai người. Kỹ năng kháng mana đã được kích hoạt, khí vàng bao lấy người hạng nhất. Dấu ấn sẽ tạm thời được gỡ bỏ khỏi cơ thể của bạn, anh ta chống tay vào cây búa của mình đứng lên. Nhưng hạng hai lại không có kỹ năng này nên hốt hoảng khi thấy kiếm khí đã chém gần đến mình, a, à, hạng nhất túm lấy áo cậu ta bật người nhảy sang một bên. Đáng tiếc là kiếm khí kia quá nhanh trước khi hai người kịp rời khỏi. Trên lưng hạng nhất xuất hiện vết chém từ bả vai xuống thắt lưng. Chun xe ốc hoảng sợ hét to, anh. Máu tươi từ nên trong mặt nạ của xe ung hun tràn ra. Chun xe ốc đỡ lấy cơ thể mềm sụp của anh ta, anh à, anh ổn không? Bóng tối hạ xuống đỉnh đầu hai người, a, à, con bạo vương dơ lên thanh kiếm. Mũi kiếm đâm mạnh xuống đỉnh đầu họ, chun xe ốc không thể chạy thoát nhắm chặt hai mắt. Tiếng bước đế giày ma sát trên đất, Han Sung Jun mở ra khiên chắn. Chun xe ốc bất ngờ vì bọn họ không sao, Han Sung Jun ấy nấy. xin lỗi nhé, tôi có hơi chậm chút xíu. Chun xe ốc nhìn thấy Han Sung Jun mở khiên đỡ chọn đòn kiếm của Bạo Vương, anh Han Sung Jun, nam chính ra lệnh, hấp thụ. Hệ thống thông báo, bạn đã sử dụng hết những linh hồn được lưu trữ và chỉ số của bạn đã tăng. Điểm sức mạnh tăng 4, điểm nhanh nhẹn tăng 3, thể lực tăng 3, sức mạnh ma thuật tăng 6, sức bền tăng 4. Sức mạnh linh hồn tràn vào cơ thể Han Sung Jun. Kỹ năng khiên phản đồn sẽ giải phóng toàn bộ sát thương tích trúc trong một đòn. Thanh kiếm đâm xuống tấm khiên bị dội ngược lại. Kỹ năng lôi kiếm khí đã được kích hoạt, kỹ năng phong nhã như gió đã được kích hoạt. Mana bao lấy thanh kiếm trên tay Han Sung Jun. Anh chém ra lôi kiếm khí, trong đầu anh lặp đi lặp lại suy nghĩ, chạm tới đi. Lôi kiếm khí chém đến Hắc Ám Bạo Vương khiến nó không thể không dùng hai tay để đỡ lấy. Trên cánh tay nó in lại vết cắt, tốt lắm, nó có hiệu quả rồi. Hắc Ám Bạo Vương nổi giận giống to. Đặc kỹ địa vị của bậc Bạo Vương đã được kích hoạt, khi tỏ lòng thành kính với Bạo Vương, mọi chuyển động trước đó không được cho phép sẽ hoàn toàn bị giới hạn. Sức năng đè ép xuống người Han Sung Jun khiến anh phải khuỵu xuống, anh nghiến răng cố gắng chống lại kỹ năng công phá mạnh mẽ cấp D trừ đã được kích hoạt, kỹ năng kháng mana đã được kích hoạt. Han Sung run gượng dậy, mặt đất xung quanh anh đã bị lực lượng ép nứt thành mạng nhện. Tấm khiên mana bao lấy người anh, mọi hạn chế đều đã bị gỡ bỏ. Độ thuần thục của công phá mạnh mẽ đã đạt 100%, kỹ năng công phá mạnh mẽ đã tăng lên cấp C, độ thuần thục của kỹ năng hồi phục mana cấp D trừ đã đạt 100%, kỹ năng hồi phục mana đã tăng lên cấp C, độ thuần thục của kỹ năng kháng mana đã đạt 100%, kỹ năng kháng mana đã tăng lên cấp C hắc ám bạo vương đâm mạnh kiếm về han sung jun nam chính mở ra khiên phản đòn đỡ lấy mái tóc nam chính bị kinh khí thổi tung tình huống này quả thật vô cùng nguy hiểm cơ mà sao mình lại không thể ngừng cười được nhỉ đây là cảm giác của giác quan chiến thắng sao han sung jun nhảy lên ngang đầu của bạo vương là ngọn lửa bùng cháy khao khát được trở nên mạnh mẽ hơn của mình đang kêu gào sao chun xe ốc cảm thán anh à kẻ thách thức đó han sung jun đúng là một tên quái vật xe ung hun cũng phải công nhận tôi thấy thật lạ không thể tin được tôi lại đang nhìn vào tấm lưng của một kẻ khác nhưng chúng ta nên thấy mừng cho cậu ấy vì đã trở thành một người chơi đoạt tốt kiếm của bạo chúa chém mạnh vào khiên phản đòn hệ thống thông báo việc nạp đã hoàn tất kỹ năng khiên phản đồn đã đạt đến mức độ hấp thụ sát thương ở mức cao nhất sức mạnh của bạo vương khiến han sung jun trượt dài về sau khiên phản đòn được thu nhỏ đây là điều nằm trong tính toán của nam chính nếu mình giảm khoảng cách tấn công của đòn bộc phát từ khiên phản đòn đồng thời tập trung năng lượng lại thì sức mạnh của kỹ năng này sẽ tăng lên gấp bội kỹ năng khiên phản đòn sẽ giải phóng tất cả sát thương được hấp thụ trong một đòn nguồn năng lượng không ngừng được nén lại phóng thích bắn thẳng vào cánh tay cầm kiếm của bạo vương bạo vương kinh hãi khi thấy cánh tay mình đứt lìa han sung jun không từ bỏ thời cơ xông lên kỹ năng phong nhã như gió đã được kích hạt mọi tốc độ chuyển động đều sẽ tăng thêm 70%. số lượng điểm lưu trữ của kỹ năng 7 trên 7. vì điểm lưu trữ của kỹ năng đã đạt đến tối đa thời gian hồi kỹ năng một ngày đã được áp dụng kỹ năng loạn đao kiếm kích cấp c cộng đã được kích hoạt mọi tốc độ tấn công liên quan đến kiếm sẽ được tăng 10%. số điểm lưu trữ của kỹ năng 10 trên 10 đầu của hắc ám bạo vương bị một kiếm của han sung jun cắt lìa trong sự ngỡ ngàng không thể tin hệ thống thông báo bạn đã đánh bại hắc ám bạo vương toàn bộ quá trình này đã được một người quan sát cẩn thận cô gái kích động không thể tin được một thách đấu giả với khả năng phát triển nhanh đến điện rồ này lại là kẻ đã lập khế ước với mình những thách đấu giả thông thường cố gắng leo lên tòa tháp này chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng để tránh gặp phải rủi ro và sau khi tiêu tốn một khoảng thời gian dài họ vẫn chưa thể hoàn thành được một tầng nhưng han sung jun là một người vô cùng đáng giá thậm chí là ở chiều không gian khác đến mức độ cậu ấy đã được coi là hiện thân của khát vọng phát triển. Vấn đề là, sau một thời gian, các quản trị viên khác cũng dần sẽ cảm thấy hứng thú với cậu Han Sung Jun. Mình cần phải có sự hậu thuẫn của cậu ấy nhanh hơn nữa trước khi các quản trị viên nào khác có thể chú ý đến cậu ấy. Ánh lửa bốc lên hừng hực, dưới chân cô xác chết nằm nghiêng ngả, để có thể đạt được điều ước mà mình luôn nghĩ tới. Cơ thể không đầu của Bạo Vương ầm ầm đổ sụp, vương viện bị phá hủy văng trên đất. Hệ thống liên tiếp thông báo, bạn đã đánh bại Hắc Ám Bạo Vương, chúc mừng bạn đã hoàn thành tầng thứ 10 của tháp thí luyện phần thưởng hoàn thành dược phẩm tăng độ thông thạo kỹ năng B cộng đã được gửi vào kho đồ của bạn, bạn đã nhận được phần thưởng hoàn thành là 60.000 điểm. Bạn đã nhận được phần thưởng hoàn thành là 1.000 SB, bạn đã nhận được thêm phần thưởng bổ sung là 1.000 SB. Thách đấu giả Han Sung Jun là người đã đóng góp nhiều nhất cho nhiệm vụ đặc biệt, bạn đã nhận được điểm phần thưởng nhiệm vụ đặc biệt là 10.000 điểm. Bạn đã nhận được thêm phần thưởng bổ sung là 1.500 SB, Han Sung Jun hài lòng, phần thưởng bổ sung khá tuyệt đấy, cũng vì thí luyện lần này khó đến vậy mà. Chun xe ốc sốt đến đơ người, làm cách nào? Sung Jun nói với cậu, tôi có một kỹ năng khá hữu dụng cho nhiệm vụ này có vẻ tôi gặp may thôi xe ung hun thao tác trên màn hình giao diện của anh ấy hôm nay cậu đã cho tôi khá nhiều bất ngờ đấy giờ tôi gửi lời mời kết bạn cho cậu đã nói chuyện sau đi chúng ta cũng cần điều trị vết thương nữa chun xe ốc cũng gửi lời mời kết bạn sang hệ thống sung run thông báo thách đấu giả kim xe ung hun đã gửi lời mời kết bạn thách đấu giả ô chun xe ốc đã gửi một lời mời kết bạn cánh cổng xuất hiện chúng tôi sẽ gặp cậu sau hơn một người đã hoàn thành thí luyện tầng 10, hệ thống sẽ bắt đầu mở rộng ngay bây giờ danh mục du hành thứ nguyên đã được thêm vào cửa hàng giờ bạn có thể di chuyển đến các thứ nguyên khác sung run bất ngờ du hành thứ nguyên sao anh phân tích mình nghĩ nó có nghĩa là mình có thể di chuyển đến những nơi như là az hay võ lâm như như vậy chẳng khác nào tự sát cả sao mình lại cần thứ kỹ năng ngu ngốc này chứ hệ thống nhắc nhở quan sát lĩnh vực của quản trị viên đã mở rộng về thứ nguyên địa cầu bạn có thể trò chuyện với quản trị viên trong phòng chờ can thiệp lĩnh vực của quản trị viên đã mở rộng về thứ nguyên địa cầu bạn có thể đi đến lãnh thổ của quản trị viên và thiết lập các khế ước bổ sung tuy nhiên chỉ có thể thiết lập duy nhất một khế ước bổ sung sau khi thành lập khế ước bạn sẽ bị hạn chế bạn có thể chấm dứt khế ước bổ sung bất cứ lúc nào sung run bất ngờ anh liên tưởng vậy là chỉ được có một khế ước bổ sung nhưng nếu mình có thể chấm dứt khế ước bất cứ lúc nào vậy không phải quản trị viên là người chịu thiệt sao anh không nghĩ sâu về vấn đề này cha mình chưa thể nói trước gì cả nên giờ cứ sắp xếp lại những thứ mình có được ở tầng 10 trước đã dược phẩm tăng độ thông thạo kỹ năng cấp b cộng một lọ dược phẩm được điều chế đặc biệt cho những thiên tài mang nhiều kỹ năng khi sử dụng bạn có thể tăng độ thông thạo của một kỹ năng lên 20%. Han Sung Jun lấy lọ dược phẩm ra uống sạch. Bạn đã sử dụng dược phẩm tăng độ thông thạo kỹ năng B+, vui lòng chọn kỹ năng độ thông thạo. Sung Jun lau miệng rồi lựa chọn Ân điển của gió. Xác nhận, độ thông thạo kỹ năng Ân điển của gió cấp A trừ đã tăng 20%. Kỹ năng Ân điển của gió cấp A trừ đã đạt 100% thông thạo, kỹ năng Ân điển của gió cấp A trừ đã tăng lên một bậc. Kỹ năng Ân điển của gió cấp A, thông thạo 0%, hiệu quả, khi gọi tên của kỹ năng, tất cả tốc độ sẽ tăng 10%. Kỹ năng này có thể xếp chồng hiệu ứng tối đa 7 lần, khi đạt số lượng hiệu ứng xếp chồng tối đa, bạn sẽ tiêu hao 1% sức mạnh ma pháp mỗi phút. Ha Dung run ồ một tiếng, thời gian hồi chiếu biến mất rồi. Linh hồn của Bạo Vương cuộn trào trước ngực anh, tiếp theo là hệ thống thông báo, bạn đã hấp thụ linh hồn của Hắc Ám Bạo Vương. Nhanh nhẹn đã tăng 4 điểm, thể lực đã tăng 5 điểm, sức mạnh ma pháp tăng 7 điểm, sức bền đã tăng 5 điểm. Bạn đã nhận được một trong các kỹ năng của Hắc Ám Bạo Vương, kỹ năng vận dụng mana cấp A đã được thêm vào. Kỹ năng vận dụng mana cấp A Độ thông thạo 0%, hiệu quả, với việc thận trọng trong vận dụng mana, bạn đã đặt chân vào thế giới của các thiên tài, các hạn chế có liên quan đến khả năng vận dụng mana sẽ được loại bỏ. Tuy nhiên, độ thông thạo của kỹ năng này chỉ tăng thông qua tự bản thân giác ngộ, tần suất sử dụng không ảnh hưởng đến độ thông thạo. Sung Jun suy ngẫm, vậy giờ mình là một thiên tài ma pháp à, chỉ đọc thứ này thôi thì mình chưa thật sự tin tưởng được. Các lời mời xuất hiện, quản trị viên Thiết Huyết Vương đã mời bạn vào lãnh địa của cô ấy, quản trị viên Bạch Hạc kiếm sư đã mời bạn vào lãnh địa của ngài ấy. Sung Jun bối rối, cái gì? cùng một lúc sao? Bạn đã chấp nhận lời mời và sẽ được dịch chuyển đến lãnh địa của quản trị viên, bạn đã tiến vào thiết huyết giới, sung run tiến vào một vùng tuyết với đầy những thanh kiếm cắm trên đất. Phía xa xa có một căn nhà, Thiết Huyết Vương đang quấn khăn tắm mở toang cửa đi ra, ha ha ha. Cô ấy kiêu ngạo, quả nhiên, ta biết ngươi sẽ bạn ta mà, sung run nhìn thấy cô ấy thì không biết nói gì. Thiết Huyết Vương chống hông, nhờ ngươi mà ta thắng cược đấy, ta sẽ thưởng cho ngươi mấy món ăn vặt, sung run cạn lời, mình đã thắc mắc sao họ lại mời cùng một lúc rồi. Vậy ra là cá cược à, hai người đi bộ trong tuyết sung hun tò mò cô không lạnh à thiết huyết vương bảo không sung hun hỏi à tôi có thể hỏi cô một chuyện không tôi vừa nhận được kỹ năng vận dụng mana cô có biết gì về nó không thiết huyết vương hơi bất ngờ ngươi có một kỹ năng tuyệt đấy cô đề nghị tốt lắm trước khi vào trong nhà ta sẽ nói sơ qua cho ngươi với kỹ năng vận dụng mana mới đó hãy thử vận toàn bộ sức mạnh ma pháp trong cơ thể ngươi đi nhiều nhất có thể Han sung run làm theo lời cô ấy nói ấn đường anh nhân tịt lại ư ừ, hệ thống thông báo Mạch mana của bạn đã được tăng cường mạnh mẽ nhờ vào kỹ năng vận dụng. Kỹ năng mạch mana cấp D đã được cưỡng ép tăng cường bởi vận dụng mana. Han Sung Jun đang trải qua cơn đau dày vò. Mãi lúc sau anh mới cảm thấy cơ thể mình ổn hơn, mồ hôi từng giọt nhỏ xuống, cảm giác như sức mạnh thể chất của mình đã tăng lên gấp bội vậy. Liệu mình, anh dồn sức đấm mạnh xuống nền tuyết, sung kích từ cú đấm tạo ra khiến Thiết huyết Vương phải híp mắt. A, à, chiếc khăn tắm quấn người của cô ấy bay theo chiều gió. Han Sung Jun bị quang cảnh trước mắt làm cho ngây người. Bàn trà được bày biện, ta không biết rằng thiết huyết vương trêu gạo ngươi lại là kẻ dám làm mấy chuyện thiếu đạo đức như vậy đấy han sung run lập tức sặc trà anh bối rối cô hiểu lầm rồi thiết huyết vương cười tinh quái sao ngươi lại bối rối thế he 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 dù sao thì khi ngươi có thời gian hãy thử kích hoạt các kỹ năng ma pháp từng cái một cùng với vận dụng mana khi ngươi hiểu rõ về tăng cường mana thì sẽ kéo theo các kỹ năng ma pháp của ngươi cũng tăng cấp theo sung run tò mò nhưng sao cô lại gọi ta đến thiết huyết vương hỏi lại ngươi biết là hệ thống đã mở rộng khi ngươi tiến vào phòng chờ tầng 11 đúng không Sung Jun cắn miếng bánh rồi đáp, phải, vì vậy mà tôi có thể đến đây mà không thông qua tòa tháp. Thiết huyết vương tiết lộ, đó không phải là lý do mà can thiệp lĩnh vực được thêm vào. Động cơ thật sự là để các quản trị viên có thể chủ động dạy dỗ cho thách đấu giả của họ. Miếng bánh trong miệng khiến bên má Sung Jun hồng lên, điều đó có nghĩa là gì? Thiết huyết vương búng ngón tay, nghĩa là như thế này. Quản trị viên thiết huyết vương đã sử dụng can thiệp lĩnh vực và tặng cho thách đấu giả một đặc kỹ, một đặc kỹ đã được khắc vào linh hồn của bạn. Đặc kỹ thiết huyết kiếm cấp A trừ đã được khắc vào linh hồn của bạn. Sung Jun ngạc nhiên hết sức anh hỏi cô có thể trao đặc kỹ như vậy sao thiết huyết vương đáp tất nhiên là không nam chính muốn hỏi vậy thiết huyết vương cất ngang điều này nghĩa là ta đã cống hiến cho tòa tháp đủ để làm được chuyện này nam chính nghi hoặc khế úc bổ sung đã được thêm vào nên có thể sẽ tốt hơn nếu chọn một thách đấu giả khác vậy tại sao anh muốn biết sao cô lại giúp tôi nhiều đến vậy thiết huyết vương trả lời đây là vì ta có thể thấy tiềm năng của ngươi sung run nghi hoặc tiềm năng cô giải thích các quản trị viên được tặng thưởng bằng cách nuôi dưỡng các thách đấu giả của họ nhưng mục đích lại không tích cực đâu. Họ chỉ đầu tư vào các thách đấu giả bởi vì ước nguyện tột cùng của mỗi người mà thôi, sung run hoang mang, ước nguyện tột cùng. Ba thông báo liên tiếp nhảy ra, quản trị viên Bạch Hạc kiếm sư đã mời bạn vào lãnh địa của ngài ấy. Quản trị viên Bạch Hạc kiếm sư mời bạn vào lãnh địa của ngài ấy, quản trị viên Bạch Hạc kiếm sư đã mời bạn vào lãnh địa của ngài ấy. Tiết huyết vương cười danh mãnh, có người thiếu kiên nhẫn rồi đấy, chúng ta dừng cuộc nói chuyện tại đây thôi, ta cũng đã đưa cho cậu đặc kỹ rồi mà. Sung run chào tạm biệt, vậy, gặp lại cô sau, khung cảnh thay đổi, bạn đã chấp nhận lời mời và sẽ được dịch chuyển đến lãnh địa của quản trị viên bạn đã tiến vào khu rừng sung dung quan sát xung quanh hùng nơi này thật hoàn hảo để luyện tập mình cũng đang tò mò về phương pháp huấn luyện mà thiết huyết vương đã nói đúng lúc thật anh vung kiếm rồi sử dụng kỹ năng vận dụng mana độ thông thạo của kỹ năng tam bộ trảm cấp a trừ đã tăng 8% nhờ vào vận dụng mana cấp a từ kỹ năng gia tốc tức thì cấp c trừ đã được tăng cường bởi vận dụng mana cấp a trừ kỹ năng gia tốc tức thì đã lên bậc b nhờ vào vận dụng mana độ thông thạo của kỹ năng khiên phản đòn đã tăng 7% nhờ vào vận dụng mana nam chính hài lòng tuyệt giờ mình sẽ dùng kiếm khí nhưng ngay sau đó kiếm khí trên thân kiếm dần suy yếu ừ. tại sao kiếm khí không kích hoạt thông quan vận dụng mana mình đã định lên cấp cho tam bộ trảm thông qua kiếm khí mà mình đã thử bao lần rồi mà vẫn vậy sung hun toát mồ hôi kỳ lạ thật có phải là vì kiếm khí là một đặc kỹ không quản trị viên bạch hạc kiếm sư đang trong ngóng bạn ghé thăm sung run đành tạm dừng công việc để việc thăng cấp cho kiếm khí lại sau vậy anh cất nó vào trong kho đồ rồi rồi tôi đến đây hệ thống miêu tả rất có tâm quản trị viên bạch hạc Kiếm sư nói được trong khi đang phòng mã. han sung run đoán nhìn vào biệt danh mà quản trị viên này sử dụng mình đoán ông ấy là một lão già giống như Baek sun ha cách ông ta nói chuyện phiền phức thật đấy ánh mắt anh mở to ừ anh nhìn thấy một cô gái đang ngồi quỳ gối ngoài dưới đình viện ngươi cuối cùng cũng đến rồi bạch hạc kiếm sư nhìn anh rất vui được gặp ta là quả trị viên bạch hạc kiếm sư ta đã đợi một thách đấu giả như người xuất hiện từ rất lâu rồi sung Jun lập tức thay đổi phỏng đoán quên chuyện lão già đi đó là một cô gái Bạch Hạc Kiếm sư thấy anh ngẩn người thì hỏi, "Có vấn đề gì sao?" Sung Jun sực tỉnh, "A, thật thú vị khi tôi được gặp một quản trị viên mà tôi chỉ mới được trò chuyện qua tin nhắn." Bạch Hạc Kiếm sư phất tay, "Ha ha, ta hiểu mà, vừa đứng vừa nói thì mệt lắm, ngồi xuống đây đi." Sung Jun tiến lại, "Vậy thì, làm phiền rồi." Anh hít một hơi thật sâu, "Ô, sảng khoái thật." Anh tấm tắc, "Giờ tôi hiểu tại sao cô lại ngồi ở đây thay vì vào trong rồi." Bạch Hạc Kiếm sư bật cười, "Cảm giác tuyệt lắm phải không?" "Cô kể, ta đã quan sát ngươi từ đây." kể từ trận chiến sinh tử của ngươi và Baek Ha ở tầng 9. Sung Jun hỏi, vậy là cô có thể quan sát thí luyện của tôi, không phải rất lãng phí khi cô đưa đặc kỹ của mình cho một thách đấu giả mới gặp lần đầu sao? Bạch Hạc kiếm sư sửa lại, tất nhiên là không rồi, ngươi cần phải hiểu chính xác giá trị của mình. Dù cho đại trưởng lão Baek sun Ha chưa thể đạt đến quang kiếm khí, ông ta vẫn là một kiếm khách cao cường của võ lâm. Mặc dù ông ta mất đi một phần sức mạnh khi tiến vào tòa tháp, nhưng đánh bại một thách đấu giả như ông ta thật sự là một thành tựu tuyệt vời đấy. Cô ấy bình tĩnh, ngươi không cần phải cố chối bỏ đâu, vì ta người đã ký khế ước với bích Xuân ha đã công nhận ngươi sung jun nghe thế không khỏi giật mình han sung jun âm thầm nhìn người ngồi bên cạnh chờ đã vậy là có thể cô ta có thù hận với mình bạch hạc kiếm sư hoàn toàn không để bụng không cần phải cảnh giác đâu ngươi đơn thuần chỉ là một thách đấu giả muốn kiếm điểm thôi mà cô vươn tay về phía chú bướm nhỏ bay đến ta lập khế ước với rất nhiều thách đấu giả nhưng ta chưa từng mời ai đến đây cả ngoại trừ ngươi bạch hạc kiếm sư nghiêm túc ta nghĩ ngươi đã hình dung ra rồi nên ta sẽ nói thẳng làm ơn hãy lập khế ước bổ sung với ta Xung dung hỏi tôi sẽ nhận được lợi ích gì từ đó. Bạch Hạc Kiếm sư đáp: Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ biến ngươi trở thành đệ tử của Bạch Hạc Kiếm sư. Xung dung lại hỏi: Thế trở thành đệ tử của cô thì có lợi ích cụ thể gì không? Bạch Hạc Kiếm sư giải thích: Một quản trị viên cả đời chỉ có thể nhận duy nhất một đệ tử. ở bên trong tòa tháp đó sẽ được gọi là đệ tử của quản trị viên, nghĩa là cậu đã lập được một khế ước đặc biệt. Đồng thời, các thách đấu giả được nhận làm đệ tử có thể mua toàn bộ kỹ năng đặc thù của quản trị viên đó. Điều này đã làm Xung run kích động. Anh trầm tư vậy là khế ước sư đồ lại quan trọng đến vậy sao cái quái gì thiết huyết vương thậm chí còn chưa từng giải thích chuyện này với mình dù do mình là đệ tử của cô ấy có thể cô ấy có hơi đáng trí chăng sung run tò mò muốn biết họ nói khế ước bổ sung có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào mà sao cô lại chọn gửi gắm khế ước cả đời trong khi điều này rất bất lợi đối với cô bạch hạc kiếm sư không giấu diếm giống như người phụ nữ đó ta chọn ngươi là để thực hiện ước muốn tục cùng của ta là vì ta cần có một thanh kiếm sắc bé nhất một thanh kiếm sẽ không bao giờ bị gì xét hư hỏng ngươi có tiền năng trở thành thanh kiếm sắc bé nhất han sung jun quan tâm ước muốn tột cùng đó là từ mà thiết huyết vương cũng từng nói đến có thể nó chỉ là đề cập đến một mong muốn đơn giản thôi anh muốn biết ước muốn tột cùng là gì bạch hạc kiếm sư mấp máy môi đó là bạch hạc kiếm sư nói tiếp khát vọng tha thiết của một quản trị viên là những nối tiếc trong quá khứ và từ những ký ức của họ cùng lúc khát vọng tha thiết là một đặc quyền được tòa tháp trao cho quản trị viên khát vọng tha thiết là một đặc quyền được tòa tháp trao cho quản trị viên cũng giống như tháp thử luyện đó là một thử luyện chỉ có thể được trao cho những thách đấu giả đã lập ký ước với quản trị viên và khi nó thành sự thực quản trị viên sẽ nhận được một phần thưởng nếu khát vọng tha thiết của tôi thành sự thật cậu sẽ có thể thay đổi được cả quá khứ sung Jun sững sờ không thể tin nổi anh sốc quá liền hỏi lại tôi á nếu điều không thể như vậy có thể xảy ra chưa kịp nói hết câu thì bạch hạc kiếm sư liên giúp nam chính có câu trả lời cô nói cậu leo tháp càng cao thì cậu sẽ biết thôi biết tôi có nói thật hay không nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bạch hạc kiếm sư khiến cho sung run không định nói gì thêm anh chợt nghĩ phải rồi nếu là tòa tháp thì sau đó sung run quay sang hỏi bạch hạc kiếm sư liệu tôi có thể hỏi cô một điều được không bạch hạc kiếm sư liền đáp tất nhiên rồi sung run hỏi tôi sẽ phải leo tới tầng nào để có thể khiến khát vọng tha thiết của cô thành sự thật bỗng bạch hạc kiếm sư nét mặt đầy thẹn thùng cô ấp a ấp úng về chuyện đó thì nó sẽ phải là phòng chờ của tầng cao nhất của tháp thử luyện sung run nhận được câu trả lời thì đứng hình nhưng ngay sau đó hệ thống thông báo một ly ước đã được lập bạch hạc kiếm sư mừng rỡ nhảy cẫng lên nói cậu quyết định sáng suốt đấy cậu sẽ không hối hận đâu nhìn bạch hạc kiếm sư nhảy những điệu cha 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 trước mặt vì vui sướng sung Jun nghĩ rốt cục thì mình cũng đồng ý ký ức của cô ấy tầng cao nhất mình biết ngay nơi mà mình cần tới để có thể hoàn thành khát vọng tha thiết của một quản trị viên là đỉnh của tòa tháp cùng lúc đó hệ thống thông báo cho sung Jun, bạn đã được công nhận là môn đồ chân chính của quản trị viên bạch hạc kiếm khách nhờ vào lợi ích của môn đồ sự hiệu quả của thẩm quyền và kỹ năng từ thứ nguyên mu sẽ tăng 10%, nhờ vào lợi ích của môn đồ mana tăng 3 cách đấu giả han sung jun đã được công nhận là môn đồ của hai quản trị viên nhờ vào lợi ích của môn đồ kép nhanh nhẹn tăng ba sung run thầm quyết tâm mình không thể để lỡ cơ hội mạnh lên ngay lập tức được trên hết mình còn được một món quà đặc biệt nữa đang chìm sâu trong những suy nghĩ thì bạch hạc kiếm sư cất giọng hỏi sung run những có lẽ cậu không nghe gì từ cô ta à? về người đang tìm cậu đấy nghe thấy thế sung run ba chấm nhưng cũng ấp úng đáp không không hẳn bạch hạc kiếm sư cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi nói tôi không biết thiết huyết nữ nhân đang nghĩ gì nữa có vẻ như cô ta hoàn toàn tin tưởng cậu tất nhiên tôi cũng thế nhưng mà tôi phải nói với cậu điều này điều tôi chuẩn bị nói sẽ tốn một phiếu câu hỏi đấy có sao không sung jun trần trừ rồi đáp tất nhiên không rồi tôi cũng không dùng chúng để làm gì và đang có một đống này sau đó hệ thống thông báo thách đấu giả han sung jun đã sử dụng toàn bộ phiếu hỏi sung jun bằng hoàng nghĩ tốn toàn bộ phiếu câu hỏi của mình cơ á thông tin quan trọng tới vậy sao ở thứ nguyên mujim có một tổ chức quyền lực gọi là liên minh mujim và San Hak, người cậu đã giết ở tầng 9, giữ một vai trò là lão tổ của liên minh muji do đó có một người đang tìm kiếm cậu tới thứ nguyên Muzim, bạch hạc kiếm sư nói cho sung jun biết sung jun liền thắc mắc đừng nói là có một người ở liên minh Muzim đang kiếm tôi và muốn trả thù đấy nhé nhưng dap lại bạch hạc kiếm sư bảo không thay vì thế liên minh Muzim đang rất lộn xộn bởi hỗn chiến tranh giành vị trí của lão tổ sung jun hỏi tiếp vậy kẻ muốn giết tôi là ai câu trả lời đó là kiếm long từ gia tộc nam gung đó là ở tokyo cụ thể là Shinjuku. bạch hạc kiếm sư kể rằng hắn là kẻ đã tự gây dựng tên tuổi xung quanh hàng ngũ các cao thủ võ thuật đã sống ở thứ nguyên Muzim hàng thế kỷ và chính là một thiên tài. Mặc dù lý do trực tiếp hắn tìm tới cậu là để trả thù, nhưng nguyên nhân sâu xa lại là hắn thấy tò mò. Ngay cả Bạch Hạc kiếm sư cũng không biết khi bảo hắn sẽ tới, nhưng cô ấy nói thêm, nếu cậu thực sự phải đụng độ Nam Gung Hấp, cậu sẽ phải chuẩn bị tâm lý chết đấy. Nhanh chóng sau đó Sung Jun đã được dịch chuyển tới phòng chờ tầng 11. Anh vừa bước vào đã phanh lớp áo ra và ú òa à một thân hình cháy hơn lửa. Sung Jun nghĩ về Nam Gung Hấp, Vậy nói tóm lại có một tên giết người điên cuồng ở Muzim đang tìm kiếm Sung Jun. Sung Jun vừa ấn gì đó trên màn hình vừa nói chúng là người xâm lược tầng của mình trước mà. Ca này dối não thật ấy. Nam chính quyết định mua thêm thẩm quyền được thiết dực với giá 1.500 SP, thêm đó anh mua cả đá trở về. Sở hữu hai món đồ trên tay Sung Jun nghĩ, mình biết thêm được một sự thật, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì cả. Trước khi đụng độ với tên Nam gung hức đó, mình sẽ phải thăng cấp điên cuồng đây. Sau đó Sung Jun đã sử dụng đá về trái đất vừa về đến trên tay đa cầm ngay một con iphone 10 năm bờ rô mắc lướt lướt kiểm tra xem có ai nhắn tin gọi đến không quả nhiên là có liền đó là từ Lee ha cô ấy đã để lại không chỉ một là là 87 tin nhắn thậm chí gọi nhỡ đến 132 cuộc nội dung tin nhắn khá khẩn cấp xin hãy tới hiệp hội thợ săn ngay khi anh đọc tin nhắn này cầm điện thoại trên tay sung jun hoang mang tự hỏi chuyện gì xảy ra vậy anh liền kích hoạt thẩm quyền thiết dực sung jun lập tức bay đến chỗ hiệp hội đúng là có năng lực vào khác hẳn trong chớp mắt đã đến được hiệp hội thợ săn ở đây có rất đông người đang đi lại trên đường lúc này có hai người đàn ông đang nói chuyện thu hút sự chú ý người đàn ông tóc đen nói ít ra nó không phải là cuộc huy động bắt buộc người đàn ông tóc nâu bảo tôi biết mà tóc đen lại nói tiếp nghe tiếng bước chân xem chắc hẳn phải bạo lực lắm chuyện gì đã xảy ra ở nhật bản vậy đang nói chuyện thì họ bị bất ngờ bởi một điều gì đó ở trên cao quả nhiên đáp xuống chính là sung hun một chiếc áo đỏ cùng cú đáp ngoạn mục khiến những người đi đường đều phải ngơ ngác nhìn sung sun lịch sử giơ tay lên và nói xin lỗi vì sự việc sau đó liền chạy một mạch đi mất nhìn theo bóng lưng của sung jun những người kia chỉ biết há hốc mùng kinh ngạc anh ta vừa bay đấy à cái gì vậy chứ sung jun lúc này đã vào đến bên trong hiệp hội chờ sẵn trước cửa là một anh tóc nâu và cả ha dơn tóc nâu nói thật tuyệt vì gặp lại anh anh han sung jun tôi rất xin lỗi vì rắc rối ở cửa vào ha dơn thì tươi cười chào mừng sung jun quay trở lại sung jun rất chi là thân thiện và niềm nở chào lại sau đó anh liền hỏi vậy có chuyện gì vật sao cô lại gọi tôi tới đây gấp thế ha dơn bảo với sung jun rằng có chuyện lớn đã xảy ra tại nhật bản Tôi còn lo rằng anh sẽ tự bay tới Nhật một mình khi nghe chuyện đó cơ, nên tôi đã lập tức gọi anh tới đây. Tóc nâu cũng nói, chúng ta cần trao đổi thêm nhưng mà tình hình đã chuyển xấu nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Anh ta tầm chiếc điều khiển bật màn hình lên. Đây là một đoạn video được một thợ săn quay lại và được Nhật Bản gửi tới cho chúng ta. Địa điểm là Shinjuku Tokyo, hiệp hội thợ săn Nhật Bản đã phát hiện ra một đợt sóng lớn phát ra từ cánh cổng và gửi một thợ săn cấp A tới hiện trường. Tên nhân loại bước ra từ cánh cổng, mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng đã giết 6 thợ săn cấp A chỉ trong vài giây. Hiện tại mọi người cho rằng hắn là thách đấu giả từ thế giới khác đã đến xâm lược thứ nguyên địa cầu sung jun nghe xong thì có chút bất ngờ anh nghĩ thách đấu giả từ thế giới khác sao không thể nào rồi sung jun hỏi toàn bộ thợ săn đã vừa rời khỏi đây không phải anh nên nhờ tất cả bọn họ tới trợ giúp nhật bản à tóc nâu nói về chuyện đó thì đây là một tình huống phức tạp hầu hết các nước sẽ đều cố gắng bảo vệ thợ săn cả họ thôi nên họ đã chặn không cho bất cứ thợ săn nào tới hỗ trợ nhật bản đất nước ta cũng thế thôi nên họ chẳng gửi ai tới hỗ trợ nhật bản cả và vì thế đây là đoạn video của người duy nhất còn sót lại trong bộ thất. Khi video hiện lên đó là một cảnh tượng chết chóc, người thợ săn đang nằm dưới đất thân thể đầy máu. Anh ta sợ hãi kêu lên những tiếng cứu mạng yếu ới, còn tên thiên tài mà mọi người nhắc đến thì lạnh lùng và đáng sợ. Trước một mạng người hắn ta có thể xuống tay dễ dàng với ánh mắt đầy âm khí. Không những thế hắn ta còn tuyên bố đanh thép rằng, Lam Thiên Kiếm Long Nam Dung Hắc đã tới để trả thù cho Bắc San Hắc, hãy nói với bọn chúng như thế. Vẻ mặt Sung Jun trở lên nghiêm trọng anh nghĩ, Nam Dung Hắc, mình không ngờ lại gặp hắn sớm như thế. Bỗng Nhiên Ha -dân tiến lại gần nhẹ nhàng kéo tay áo Sung Jun. Cô lo lắng hỏi: "Sao anh lại căng thẳng thế, không bắt buộc phải đi mà. À, đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, hay là mình đi ăn gì trước đi." Sung Jun không đáp lại lời đề nghị của Sung Jun mà anh nói về vấn đề khác. Ha -dân rất bồn chồn, cô hỏi Sung Jun: "Anh sẽ không đi đâu phải không?" Thế nhưng Sung Jun quyết định phản hồi lại yêu cầu của Nhật Bản: "Tôi sẽ tới Shinjuku Tokyo." Ha Dương nghe xong như chết lặng. Cô vì quá lo lắng mà nói lớn: "Tại sao anh lại làm những việc liều lĩnh đến thế?" anh cũng phải nghĩ tới cảm giác của những người khác nữa chứ. Sung Jun đưa tay ra xoa nhẹ đầu Ha Jun và Trấn an cô, đừng lo lắng cho tôi. Sau đó Sung Jun quay đầu đi dứt khoát nói nhưng mà có một vài chuyện tôi cần giải quyết. Quay về quá khứ một chút đó là khi Nam Gông Húc còn bé, từ nhỏ anh ta đã có một suy nghĩ rằng tại sao không có lấy một ai có thể hiểu thấu thanh âm của kiếm. Hắn sử dụng kiếm và sức mạnh của mình một cách tối đa với bất kể ai. Hắn còn bắt nạt và dùng vũ lực với người làm khi mà lúc đó chỉ là đứa tẻ. Nam Gông Húc đã đánh một cậu bé khuỵu xuống đất đến mức mà như người khác còn phải can ngăn, thiếu chủ, thế này không phải là hơi quá cho một trận đấu tập sao. Kiếm khí ở tuổi 13 của ta vượt trội hơn cả kiếm thanh hồi trẻ nữa. Kiếm thanh là một lão phu chắc cũng phải ngoài 70 tuổi, ông ta đã từng nói với Nam Gông Húc về khả năng dùng kiếm siêu phàm. Và ông ta cũng khuyên Húc rằng, võ thuật không phải dùng để làm hại người khác, mà là một phần của cảnh giới siêu thoát. Nguyên văn lời ông ta từng nói với Gông Húc là, con không thể làm người khác bị thương mà không có lý do được. Khi hắn ta trưởng thành, tháp thí luyện đã lựa chọn ra một thách đấu giả từ thứ nguyên võ lâm. Nam gông Húc trong sự hò reo của mọi người về một thiếu gia có thể leo đến tầng tháp thứ 20. Tuy nhiên hắn ta tự nhủ với bản thân rằng vẫn chưa thỏa mãn khát vọng của hắn không thể được thỏa mãn chỉ từ việc leo tháp được. Hắn từng được cả cha mình cảm thấy cô cùng kinh ngạc khi một người mới chỉ 17 tuổi lại đạt được thành tựu vĩ đại đến vậy. Tuy nhiên bản năng quái dị trong con người hắn rất kinh khủng, hắn đã từng sử dụng rất nhiều vé xâm lược thứ nguyên và giết hại vô số người mà không gây tay. Nam gông Húc hắn từng nói với phụ thân, "Con xin lỗi cha, quả thật con chỉ có thể hạnh phúc khi hủy hoại con người thôi." hơn thế nữa thời gian trôi qua cơn khát máu của hắn không còn thỏa mãn khi giết mấy tên nhãi nhép đáng thương đó là những gì hắn nghĩ về những con người vô tội chết dưới tay hắn hắn muốn dạo quanh võ lâm để giết người thì lại không được phép tuy nhiên có lẽ han sung jun có thể cho hắn thấy thú vị hắn chỉ nghĩ về nam chính với một nụ cười máu lạnh hiểm ác tên biến thái đang thực sự rất thích thú với việc đối đầu han sung jun quay trở lại hiện tại sung jun lúc này bước ra khỏi sân bay vừa đến đã có người chờ sẵn để hộ tống anh đi một đoàn xe nối đuôi nhau trên cao tốc còn có cả xe cảnh sát bảo vệ quả thật không tầm thường Sung Jun nhanh chóng được đưa đến địa điểm đã định. Người phụ nữ tóc đen mặc vest mời anh, thách đấu giả Han Sung Jun, vui lòng đi lối này, có một vài người khác cũng đang chờ bên trong. Quả nhiên trong phòng đã có hai người Chun Sức và Sung Hun. Sung Jun vừa tiến vào thì Chun Sức đã lên tiếng, sau cái lần ở tầng 10 đó, cuối cùng chúng ta cũng hội ngộ rồi, Sung Hun tiếp lời, cậu đến muộn hơn tôi nghĩ đấy. Sung Jun nói, tôi nghe từ hiệp hội rằng anh cũng ở đây, nhưng không ngờ anh cũng tham gia thật. Với lại, tất cả những người đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của Nhật đều tập hợp ở đây rồi à? Sung Hun trả lời, Tôi nghe nói còn có thêm một thách đấu giả từ Mỹ sẽ sớm đến nữa. Sung Jun liền nghĩ, dù có ba người chúng ta ngang bằng với các thợ săn hạng S đi nữa, thì thách đấu giả từ thứ nguyên khác đang xuất hiện tại Shinjuku là một con quái vật chưa thể xác định và có thể đánh bại cả ba chúng ta. Hy vọng vị thách đấu giả từ Mỹ này là một người mạnh. Vừa nghĩ xong thì quay ra đã có tiếng mở cửa. Sung Jun quay đầu lại bất ngờ thấy người quen. Thì ra đó là Catherine. Cô ấy cũng nhanh chóng nhận ra Sung Jun. Người phụ nữ tóc đen mặc vest thấy thế thì hỏi, hai người quen nhau à? Sung Jun trả lời. Phải, có chút quen biết, chúng tôi đã từng gặp nhau ở trong tòa tháp. Catherine tỏ vẻ ngượng ngùng bảo, tôi không muốn gặp lại anh theo cách này. Sung Jun liền hỏi, thế cô muốn gặp lại tôi theo cách khác à? Catherine dựng ngược lên, tôi muốn gặp lại anh vào một ngày bình thường hơn. Sung Jun lai bảo, lần đầu gặp cũng đâu phải là một cuộc gặp bình thường đâu. Vậy nên ta cũng đâu cần phải vậy. Catherine có chút hờn dỗi nói, ư ừ thì, cũng đúng, nhưng anh không thể nói chuyện đó nhẹ nhàng hơn à? Anh lạnh lùng quá đấy. Ngồi đó thấy một trai một gái vừa gặp đã ẩm ý, Sung Jun lẩm bẩm, đây là cặp đôi cãi vã à?" Sung Jun nghe thấy liền phủ nhận, "Không phải đâu, không bao giờ." Catherine bực hết cả mình trong đầu nghĩ, nói không là được rồi, sao lại không bao giờ? Để chấm dứt chuyện này và vào vấn đề chính người phụ nữ tóc đen mặc vét kia lịch sự chào hỏi. "Cuối cùng thì tất cả các thách đấu giả đã tập hợp đủ rồi, thứ lỗi vì giới thiệu muộn, tôi là chủ hiệp hội thợ săn Nhật Bản, Aji Echika." Sung Jun thấy thế thì vô cùng bất ngờ, cô ấy là chủ tịch hiệp hội thợ săn sao? Cô ấy đã đến tận sân bay nên mình cứ tưởng là một nhân viên bình thường trong hiệp hội thôi chứ. Sung Jun nghi rằng nếu cất công như vậy thì chuyện này phía Nhật Bản thật sự tuyệt vọng rồi. Chika sau đó phổ biến, theo dự kiến thủ sẽ không có thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào cho Nhật Bản nữa. Tình hình thật sự nghiêm trọng hơn tôi nghĩ nhiều, nên có lẽ họ đang điều tiết lại việc gửi thợ săn đi hỗ trợ. Chun sức nói, dù cho các nước có điều tiết lại thợ săn của họ đi nữa, nhưng không ngờ toàn thể giới lại chỉ có bốn đơn chấp thuận đấy. Catherine đứng bên cạnh tỏ vẻ nghiêm trọng nói, tình hình còn tệ hơn tôi nghĩ. Chika nói với giọng run run, bàn tay cô ấy nắm chặt lại và nói, hiện tại không có quốc gia nào tích cực hỗ trợ Nhật Bản cả. Khi mọi người quay lưng lại với chúng tôi, lại chỉ có các bạn ở đây sẵn sàng giúp đỡ. Tôi thật lòng cảm ơn. Cô ấy cúi gằm mặt xuống tỏ lòng cảm kích. Thấy thế, Sung Jun lập tức tiến đến đỡ Chi Ca và nói: Làm ơn ngẩng mặt lên đi, Chủ tịch. Giờ không phải lúc cúi đầu đâu. Thế nhưng hành động này của Sung Jun đã khiến cho Ca thơ Jin rất có cảm tình. Cô ấy không thể tin được Han Sung Jun anh ấy ngoài thì lạnh nhưng. Chưa kịp nghĩ tiếp từ để miêu tả thì cô lại bàng hoàng thấy lời nam chính nói với Chi Ca rằng thay vì cúi đầu cô nên tăng phần thưởng của chúng tôi lên thì hơn, Catherine hủ thẳng ngang. Không những thế Sung Jun còn quyết liệt nói, "Tôi đề nghị cô tăng gấp đôi phần thưởng đã hứa, và tôi tôi sẽ tích cực hỗ trợ hết lòng để giải quyết vấn đề này." Đến đây thì Catherine vẫn giữ vững suy nghĩ rằng Sung Jun đúng thật là người lạnh lùng mà. Còn Sung Jun khi đến đây đã có mục đích hết rồi, đó chính là sự tăng trưởng, anh tự nhủ với bản thân, mình không đến đây chỉ để trở thành một thánh nhân hay người hùng gì đâu mà mình đến đây vì phần thưởng và sự tăng trưởng có thể nhận được khi lấy mạng Nam công húc. Ngay sau đó Chika cũng lên tiếng, cô ấy đồng ý với đề nghị của Sung Jun và cũng nói thêm, tôi đã quá xúc động trong tình cảnh hệ trọng như lúc này. Thực tế xuất hiện tại Shinjuku là một quái vật bất thường, vì các bạn phải mạo hiểm mạng sống nên tôi hứa sẽ tăng phần thưởng lên gấp đôi. Thêm nữa, tình hình không phải hoàn toàn vô vọng đâu, chúng ta vẫn có một cơ hội chiến thắng, năng lực mà Katagiri Bennett sở hữu có thể lật ngược cục diện trận chiến. Một trong những đặc kỹ mà tôi sở hữu được gọi là Diệt hỏa nếu một đối thủ mạng hơn tôi chạm vào ngọn lửa này, Đặc kỹ sẽ được kích hoạt, toàn bộ chỉ số của kẻ đó sẽ bị giảm đi 10 và một kỹ năng ngẫu nhiên của hắn sẽ bị phong ấn. Ba người còn lại nghe xong đều vô cùng bất ngờ. Catherine nói, nếu dùng đặc kỹ này, chúng ta có thể giành chiến thắng, tất nhiên là chỉ khi hắn chạm vào ngọn lửa này. Sung Jun tiếp lời, nói cách khác, chúng ta cần phải tạo ra được một tình huống mà cô Catherine có thể kích hoạt diệt hỏa. Cảnh chuyển ra đến ngoài trời nơi có trực thăng dò thám, họ bỗng phát đi thông báo rất khẩn cấp hay nói cách khác là tin nóng. Chúng tôi nhận được tin thợ săn hạng S của Trung Quốc Benjamin người đã đến Shinjuku để hỗ trợ, vừa chạm mặt với thách đấu giả từ thế giới khác. Họ vẫn chưa hề di chuyển, có vẻ như hai bên đang có một cuộc đối thoại chăng? Phải, rất có thể là vật, được biết rằng các thách đấu giả của tòa tháp có thể nói chuyện với nhau dù cho đến từ các quốc gia hay thứ nguyên khác nhau đi nữa. Xuống phía dưới có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, Nam Gông húc hỏi, ngươi là Han Sung Jun. Ben Jan hay tên Trung Quốc là Bành Bạch Mộc hắn ta tự tin đáp trả tên quái vật kia rằng, nhãi danh võ lâm. Ta là Bàng Bạch Mộc từ Trung Quốc, ngươi sẽ sớm phải hối hận vì khinh thường thứ nguyện địa cầu nghe thấy mấy lời đó nam gông húc nói với giọng sỉ nhục ta không hiểu sao lũ côn trùng cứ lao đến thay vì cái gã mà ta nhắc tới hắn còn thở dài một hơi chán trường làm cho bành bạch mục tức giận không chịu thêm được nữa bành bạch mục kích tốc lao như một mũi tên về phía nam gông húc sau đó tung liên hoàn cước vào mặt của hắn ta mặc dù đang bị chịu đòn nhưng tên gông húc này lại tỏ ra vô cùng thích thú khi biết bành bạch mục là một phó sư tên biến thái liếc nhìn bành bạch mục bằng ánh mắt man dợ bành bạch mục thấy thế sắc mặt liền thay đổi 180 độ sang sợ hãi tột cùng chỉ giây sau đã không thể thấy thân thể của bành bạch mục đâu tất cả chìm trong một vụ nổ chấn động. Cùng lúc đó trực thăng đưa nhóm Sung Jun cũng tiếp cận đến chỗ của Nam Gông Húc. Dư chấn của vụ nổ quá lớn khiến cho máy bay còn nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, chun sức chết móc. Sao tên thợ săn Trung Quốc đó lại tự ý hành động thế? Những người khác thì nói rằng tình huống đang bắt đầu tệ rồi. Sung Jun bỗng quay sang chỗ Katherjin và hỏi, "Cô Katherjin, cô có thể tiếp đất an toàn cho dù chúng ta nhảy xuống từ trên xuống chứ?" Katherjin khó hiểu, "Thứ lỗi, ý anh là sao?" Sung Jun bảo rằng tôi có một cao kiến. Katherjin nói, "Về chuyện anh vừa nói, tôi có một kỹ năng miễn sát thương khi rơi vậy đủ rồi sung Jun nói tiếp nếu chuyện này thành công chúng ta có thể gây một đống sát thương lên hắn chỉ trong một đòn vào thời điểm đó hãy kích hoạt đặc kỹ của cô ngay lập tức sung Jun lao tới ôm lấy eo của catherine đồng thời xin thứ lỗi vì lỗ mã catherine hú hồn chim én ngượng ngùng mà đỏ hết cả mặt nói không thành câu chờ đã anh định làm gì hệ thống thông báo thiết dực đã được kích hoạt sung Jun liền hô bay và cứ thế hai người họ lượn trên đôi cánh băng giá rất romantic đứng trên trực thăng nhìn ra chôn sức vẻ mặt hứng thú nói thiệt tình cứ thích gì làm nấy anh ta chẳng thay đổi gì cả sung hun liền bảo chúng ta không thể chỉ ngồi được hai người họ không chần chừ nhảy tự do xuống theo hai người sung jun và katherin bên phía sung jun và katherin cô gái vì cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh mà gắt gỏng với sung jun rằng anh thật là không bình thường mà trong tình huống này ai lại cứ thế mà bay không một lời giải thích vậy chứ thấy katherin nói thế sung jun bảo chuyện tốt là gã thợ săn trung quốc kia đang thu hút sự chú ý của nam gông húc katherin chỉ biết câm nín cố nghĩ bụng anh ta còn không thèm nghe mình nói nữa. Nói rồi Sung run bắt đầu buông tay ra khỏi người Catherine và nói với cô ấy rằng, nếu thấy được thời cơ, hãy dùng đặc kỹ của cô, vậy tôi sẽ lên trước đây. Sung Jun buông Catherine và lao thẳng về phía mục tiêu. Quay trở lại với Nam Gông Húc và Bành Bạch Mộc, hai tên này vẫn đánh nhau rất quyết liệt. Gương mặt của Bành Bạch Mộc thể hiện rõ việc anh ta đang quyết tâm đến nhiều nào. Nhưng đối thủ Nam Gông Húc lại tỏ thái độ khinh khỉnh và coi thường nói, thậm chí ngươi còn chẳng thể đưa võ khí vào quyền pháp, thứ võ thuật gì đây giây sau hắn tung hàng ngàn cú đấm thép hất tung bành bạch mục ra khỏi khung hình sau đó chốt hạ một cú tiễn võ sư người chung về chầu ông bà khi nam gông húc hạ gục được bành bạch mục cũng chính là lúc hắn chuẩn bị phải đối mặt với kỳ phùng địch thủ một luồng gió tạt ngang qua gáy nam gông húc quay đầu lại thì sắc mặt liền biến dạng sung Jun lao đến với tốc độ khủng khiếp khiến cho nam gông húc bị chó ngợp đứng chôn chân tại chỗ Nhưng cơ hội sung Jun tung một cú trời giáng thẳng vào ngực của nam gông húc khiến hắn ta mất đà ngã lộn nhào về phía sau cú đánh quá mạnh làm cho đất đá cũng bay tung tóe máu tứa ra ướt cả mặt đất nam gông húc lọ mọ đứng dậy hắn ta trừng mắt nhìn về phía sung jun rất phẫn nộ hắn bị thương nổi thành cả một cục to trên mu bàn tay còn người đã hành hắn ra khoai là sung jun thì đang đứng tựa tay một cách ngầu lòi sung jun xe đó thở phù một cái và đứng ra mặt đối mặt với nam gông húc nam chính nói rơi từ trên trời là chuyện mà mình chẳng bao giờ muốn thử lại đâu nam gông húc ánh mắt sắc lẹm nhìn nam chính hỏi ngươi là ai sung jun nở một nụ cười thích thú trả lời ngươi tìm ta lâu như vậy rồi mà giờ ta khi ở đây ngươi lại không nhận ra. À? Dứt lời hệ thống thông báo kỹ năng tàn huyết B trừ đã được kích hoạt, tất cả tổn thương người dùng phải chịu đựng sẽ được giảm đi 40%. Nếu bạn có thể sống sót, độ thông thạo của tàn huyết B trừ sẽ tăng 20%. Đứng đối diện với Sung Hun vẻ mặt của tên Nam gông Húc bỗng trở nên lạnh lùng, hắn hiểu ra xác minh lại danh tích một lần. Sung Jun giật mic hùng hồn tuyên bố, "Phải, ta là Han Sung Jun." Vừa nói anh vừa cho kích hoạt đặc kỹ bậc thầy kiếm khí. Nam gông Húc mặt tối sầm lại cùng với cơ thể đang rung lên, hắn nói với giọng mỉ mai, "Ta đã luôn tìm kiếm danh tính của ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại là một tên tiểu tốt chỉ biết dùng đến ngụy kiếm khí hắn đấm mạnh hai bàn tay với nhau sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía sung jun và nói ta đang rất phẫn nộ sung jun đáp trả bằng một câu xanh dờn thì sao nói rồi anh lập tức cầm kiếm lao như một mũi lao đến chỗ nam gông húc bởi anh nghĩ mình cần phải chủ động tấn công ngay bây giờ vì hắn đang không cầm vũ khí thế nhưng bằng một thế lực nào đó nam gông húc hắn ta có thể lấy thanh kiếm từ một nơi cách xa chỗ đang đứng điều này đã khiến cho sung jun có chút bất ngờ hai kẻ có kiếm cứ thế lao vào chiến đấu không thể tưởng tượng được mức độ khủng khiếp của trận chiến này khi hai kẻ được coi là mạnh nhất đối đầu với nhau nam gông hút quả nhiên y như lời đồn hắn là một tên quái dị biến thái những đòn đánh của hắn đã làm cho sung jun cảm thấy may mắn vì nếu như ban nãy anh ấy lao đầu vào đó thì đã xong đời rồi thấy được tình thế rất nguy hiểm nam chính tiếp tục kích hoạt tàn huyết sung jun đã tưởng rằng đòn tấn công từ trên không vỡ nãy đã khiến hắn nhận một đống sát thương rồi chứ ai ngờ hắn ta còn không hề hấn gì khiên phản đòn của nam chính cũng bị phá hủy chỉ trong một đòn đến mức này thì sẽ khó để dùng đặc tính của khiên phần đòn rồi nhìn thanh kiếm của nam gông húc đan phát sáng rực rỡ sung jun mới nhận ra đó chính là chân kiếm khí mà bấy lâu nay chưa từng thấy tên nam gông húc tỏ ra khinh thường sung jun hồi phục sao không ngờ ngươi lại lệ thuộc vào phép thuật từ tòa tháp đến vậy sung jun không để tâm tiếp tục kích hoạt kỹ năng quang kiếm khí sau đó tung một cước tấn công trực diện đầy bất ngờ về phía tên tự mãn nam gông húc lúc này đòn đánh của sung jun đã chuẩn bị trúng đích nhưng nam gông húc thân thể nhanh nhẹ lập tức ra đòn ngược lại đúng vào lúc này thì ba người còn lại theo kế hoạch đã đến nơi tiếp viện cho sung jun sắc và sung hun mỗi người một phía tấn công từ phía sau nhưng thật không ngờ Nam Gông Húc quá siêu phàm đã có thể cảm nhận được sự tiếp cận và nhanh chóng né được hai đòn tấn công của Chun Sức và Sung Hun. Thấy vậy, Catherine lập tức lao đến tung chiêu tủ của mình với hy vọng hạ gục được tên quái nhân. Cô ấy quyết tâm dùng diệt hỏa từ phía sau kỹ năng này khi dùng trên một đối tượng, toàn bộ chỉ số của đối tượng sẽ bị giảm 10 điểm và một phần kỹ năng của người đó sẽ bị phong ấn. Một cú nổ chấn động xảy ra, tuy nhiên vẻ mặt Catherine lại vô cùng sững sờ, cô ngơ ngác tự hỏi đặc kỹ của mình không có tác dụng sao? Chun Sức từ xa thấy mọi người đang gặp nguy liền hô lớn cảnh báo, "Này, phía trên kia!" khi tất cả ngước lên nhìn thì thấy nam gông húc đứng sừng sững trên một cây đèn đường với thanh kiếm chĩa thẳng lên trời bản năng của một thợ săn đã trả qua bao trận chiến sinh tử đã cho họ biết rằng họ không thể chặn nổi đòn công kích này thanh kiếm của tên quái nhân nam gông húc như ánh sáng cuối cùng của ngày tận thế hắn nguyền rủa bốn thợ săn chết đi lũ sâu bọ rồi khâu trần trừ tung một đòn trời giáng ba thợ săn chun sắc sung hun và catherine hốt hoảng réo nhau tránh đi họ lúc này chỉ còn cách vắt chân lên mà chạy khi chân kiếm của nam gông húc phát nổ khiến cho cả bầu trời và mặt đất chỉ còn lại duy nhất một màu chính vào lúc nguy cấp nhất bách xeo hoa hiện lên cô ấy nhẹ nhàng cầm tay sung jun và nối cứ nghĩ bài dạy này là một món quà nhỏ đi đây là phương pháp truyền mana đơn thuần và đây mặt khác không phải là phương pháp truyền mana đơn thuần vì nó vẫn duy trì cảm giác liên kết sung jun bất ngờ chỉ biết lặng thinh bách xeo hoa hỏi thấy thế nào cậu có thể cảm nhận được sự khác biệt không sung jun đưa tay ra nhìn rồi đáp tôi cảm nhận được cái đầu tiên thật sự là truyền mana và cái lần thứ hai thì cảm giác như là cô bạch hạc kiếm sư đang ở bên trong tôi Bạch Hạc Kiếm sư nở một nụ cười mãn nguyện nói: "Tốt lắm, giờ cậu có thể vận dụng nó lên thanh kiếm của cậu rồi. Tuy nhiên, rời khỏi nơi này rồi hãng thử vị ở đây cậu không thể bị đặt vào thế bất lợi do có sự can thiệp của quản trị viên." Nói xong Sung Jun quay trở lại thực tại đang rất tàn khốc. Ngoài nổ nam gông húc dáng vẻ vẫn đang rất tự tin bỗng nhiên bị bất ngờ bởi một điều gì đó. Lúc này hệ thống thông báo cho Sung Jun: "Kỹ năng và đặc kỹ không thể được khai triển thông qua kiếm khí, thay vào đó bạn phải tự mình hiện thực hóa chúng. Bạn là người từ thứ nguyên địa cầu đầu tiên sử dụng được kiếm khí." tòa tháp thử thách gửi lời khen ngợi đến thách đấu giả han sung jun đã nhận được thành tựu nhân kiếm hợp nhất do lượng mana tiêu hao tăng lên của đặc kỹ bậc thầy kiếm khí hình phạt đã được loại bỏ nhìn ánh sáng xanh ngọc bích phát ra từ thanh kiếm sung jun đoán đây chính là kiếm khí viên mãn sau đó nam chính quay đầu hỏi thăm ba đồng đội mọi người vẫn ổn chứ ca thơ liền đáp vẫn ổn cũng nhờ anh cả nói xong ca thơ liền nhớ lại vào thời khắc đó anh ấy đã sử dụng một đòn tấn công có cùng cấp độ để triệu tiêu nó đi cả hai người họ đều là quái vật bỗng nhiên không gian vang vọng tiếng cười kinh dị nó không phải của ai khác mà chính là của tên quái nhân nam gông húc khuôn mặt hắn như một con quỷ giữ thèm khát mà hò lên phải đó mới là cách mà ngươi nên phản ứng ta cứ ngỡ lại phải thất vọng rồi chứ nam gông húc nhớ lại những ngày còn bé khi mà hắn câu xé ra thịt của người khác cảm thấy thật hứng thú hắn nghĩ hắn càng nỗ lực bao nhiêu khi xây lô đài cát thì khi phá bỏ nó lại càng vui bấy nhiêu sự hứng thú dâng trào đến đỉnh điểm nam gông húc hắn ta lao như một tên điên tấn công sung run sung run phải căng mặt và liên tục chống trả lúc này anh nghĩ những thách đấu giả từ thứ nguyên khác đều phiền phức cả nhưng tên này thật sự là một kẻ tâm thần trong đầu sung jun bỗng nảy ra một ý anh lùi lại đáp xuống mặt đất sung jun bảo với ba người kia xin lỗi nhưng mọi người có thể lùi lại chỗ an toàn hơn không nếu xả ra tình huống như vừa nãy tôi sẽ lại phải phân tâm để bảo vệ mọi người mất nghe những lời ấy catherine không muốn làm theo một chút nào bởi cô không muốn sung jun phải đánh nhau một mình cô ấy ra sức ngăn cản nhưng bị sung hun cản lại anh ấy nói với catherine tuy nghe đau lòng nhưng lại là sự thật thật ra trong thâm tâm sung hun tự trách mình không ngờ sau những thử thách lần trước mình lại lần nữa không thể giúp cậu ấy được gì, chết tiệt. Sung Hun nói với Sung Jun, nhưng khi có cơ hội chúng tôi sẽ thực hiện lại kế hoạch lửa. Trước khi đi ba người bọn họ không quên nhắc nhở Sung Jun phải thật sự cẩn thận. Bây giờ chỉ còn Lai like Sung Jun và Nam Gong Húc, cả hai lại tiếp tục lao vào chiến đấu bất phân thắng bại. Sức mạnh của bọn họ gây ra lớn khủng khiếp khiến cho vạn vật xung quanh bị phá hủy hoàn toàn. Khung trời lúc này chỉ có hai luồng ánh sáng một của Sung Jun và một của Nam Gong Húc. Một lúc sau cả không gian trở lên yên lặng thế nhưng nó lại chính là báo hiệu cho đại họa chuẩn bị diễn ra sau đây vài giây thôi bùng cả thành phố chìm trong biển lửa thậm chí dư chấn của nó còn khiến cho ba người kia đang trú cách xa hàng cây số vẫn có thể cảm nhận được mức độ dữ dội chu sức nhìn khung cảnh trước mắt và thốt lên giờ tôi đã hiểu tại sao cậu ấy lại bảo chúng ta lùi lại rồi ca thơ thì nói anh ấy đang chiến đấu ngang ngửa với tên quái vật kia khi hai người kia tin vào sung Jun thì sung hun lại bảo rằng không tôi cảm giác như cậu ấy có chút dưới cơ nếu cứ vậy cậu ấy sẽ chết mất quả thật trong trận chiến sung run đang vật lộn chống trả Sung Sun nghĩ mình có thể đánh sòng phẳng với Nam gông Húc nếu kiếm khí của anh ấy thăng cấp. Lúc này hình ảnh của Bách Xeo Hoa lại hiện lên, cô ấy nói với Sung Jun, ta đánh giá kiếm thuật của Nam gông Húc là hạng A, còn kiếm thuật của Sung Jun chỉ ở hạng C, mặc dù không nói về kiếm thuật, hắn vẫn thật sự quá mạnh, Sung Jun không thể không công nhận điều đó. Sau một hồi hỗn chiến thì Sung Jun đã quỵ chân xuống đất trước mặt Nam gông Húc, hắn tư tự, tự tin đi đến chế giễu Sung Jun, cái gì? Chỉ thế thôi sao? Sung Jun thì cảm thấy bất lực bởi anh đã dùng quá nhiều điểm thể lực cho việc này rồi, nếu anh ấy sử dụng điểm thể lực thêm nữa thì khả năng chiến đấu của mình sẽ bị ảnh hưởng trong lúc nguy cấp ca từ đâu chạy đến tung cho sung jun một lọc thần dược sung jun nhanh chóng đỡ được nó và cảm thấy thật tuyệt vời sung jun mở lắp đang định uống thần dược thì anh không ngờ rằng tên nam gông húc đã nhanh hơn mình một bước hắn loa tới đạp cho sung jun một nhát ngã nhào ra sau sung jun cũng làm mất luôn lọ thần dược nam gông húc cực kỳ danh mãnh cướp lấy lọ thần dược tu lấy tu để còn nói thứ này để ta uống vậy he he nhìn thấy cảnh này ca và chun sức như chết lặng chỉ biết chửi rủa Tên khốn khiếp phiền toái này, Jun Sức còn cảm thấy hối hận vì đã không tẩm độc lọ thần dược đó. Sung Jun bị đạp cho một cú đau điếng thân thể run rẩy nhìn tên quái thú một cách đai nghiến. Còn tên quái thú kia thì thích thú cười đùa nói, nhân loại luôn có chút gì đó hy vọng, cả ngươi cũng vậy Hàn Sung Jun. Chính vào lúc này thông báo hiện lên một lượng điểm thể lực nhỏ đã được hồi phục. Trong thân tâm Sung Jun vẫn rất quyết tâm, anh nghĩ, mình có thể thắng được cuộc chiến này, nếu mình làm hết sức, cố gắng, đến phút cuối thì mình sẽ có thể thắng, Sung Jun quyết tâm mình sẽ có thể sống sót còn nam gông húc hắn ta lấy tay xoa xoa đầu rồi cười phá lên như một tên bệnh hoạn hắn còn nói tuy nhiên ta rồi sẽ xé toạc những suy nghĩ đó thành từng mảnh thôi khoảnh khắc mà biểu cảm của ngươi chuyển từ lạc quan sang bi ai chính là thứ duy nhất có thể giúp ta tiêu khiển han sung du dũng... trận chiến xảy ra trên khâu trung vô cùng mãnh liệt tên nam đông húc kia gương mặt thoáng có chút không hài lòng hắn ta thầm nghĩ ta không thích chuyện này chứ như thể lờ là ánh mắt của hắn vẫn đang tràn đầy hy vọng vậy rồi hắn ta nghiến răng thật chặt dùng lực mạnh đẩy han sung hun xuống mặt đất Han Sung Hun tiếp đất một cú thật mạnh, sau đó nảy lên và bắn ra xa. Anh ngã trên một tảng đá lớn, run rẩy không còn chút sức lực nào hết. Tên Nam Đông Húc kia lúc này mồm đã méo xuống tận cằm, trông hắn ta vô cùng kinh tởm, giờ hắn đã không còn sức để cử động nữa rồi, nhưng tại sao hắn vẫn giữ ánh mắt đó? Hắn nhớ đến câu nói trong quá khứ, rơi vào tuyệt vọng đi. Khi đó người bị hắn chém trúng là Han Sung Jun đã đau đớn đến tột độ mà há miệng hét lên, a a a, mắt mình. Anh ấy bị thương ở hai mắt, máu cũng theo đó mà nhỏ xuống thành dòng, năng lực hồi phục của mình sử dụng điểm thể lực nhưng giờ nó đã đến giới hạn rồi nếu mình tập trung toàn bộ sức mạnh lại thì có thể tung thêm được một đòn nữa thân ảnh hắn ta vẫn đứng dậy cầm trong cảnh giác nhưng giờ mình không thể thấy gì cả nên không cách nào mình có thể tung đòn chính xác cả nam chính nghiến răng đầy bất lực mình nên làm gì đây catherine lao như bay đến theo sau cô còn có một người đồng đội khác họ hét lên anh sung run han sung run nghe thấy tiếng gọi thầm tính toán giờ họ mà đến đây thì chỉ có nước nạp mạng cho hắn thôi anh đưa tay ra che chắn ý chỉ bảo họ ngưng lại không đừng đến đây nam đông húc lộ vẻ nham hiểm với hàm răng sói sắc nhọn của mình a à, đồng đội của ngươi vậy ra đó là lý do ngươi vẫn giữ ánh mắt đó catherine đã chạy về hướng này kèm theo một quả cầu lửa to lớn về phía tên nham hiểm nam đông húc hắn lại rất nhanh đã di chuyển đến áp sát cô sau đó đâm cô một cái thật mạnh từ phía sau cô nàng catherine bị đau đến ưỡn người và kêu lên a a kim sung hun thấy cô nàng đồng đội bị thương thì gọi lớn catherine chỉ thấy anh đến dùng một chiêu đại quang chắn trước mặt hắn để ngăn đòn tấn công của hắn về phía cô nàng bỗng có một thanh đao nhanh chóng được phi đến phía người anh nam đông hút nhanh nhẹn nhảy cao lên không trung còn kim sung hun thì hụt chiêu ngã mạnh xuống nền đá lạnh lẽo han sung Jun chỉ biết bất lực khi bị tổn thương đôi mắt không thể dùng chiêu mà trợ giúp những người đồng đội của mình tên nam đông hun dùng một tay túm lấy đầu của catherine nhắc bổng cô lên cao sau đó tay còn lại cầm thanh kiếm dài nhăm nhe đâm chém catherine như cá nằm trên thớt bất lực hét lớn thả ta ra khi hắn ta đưa thanh kiếm càng lại gần catherine lại càng đau đớn đến há hốc miệng hắn ta còn ra lời khiêu khích với han sung jun ta có thể ngửi thấy mùi của bạn ngươi đang chín dần đấy. Ha ha, trong khi Catherine đang run lên từng cơn vì bị dày vào đau đớn thì Han Sung Jun chỉ biết quỳ trên mặt đất. Đôi tay cảm nhận âm thanh phát ra từ hướng nào để cảm nhận, dừng tay, tên khốn biến thái. Nam Đông Húc khi thấy vẻ khổ sở bất lực của Han Sung Jun thì vui mừng nở một nụ cười ngoan ngoãng rộng đến mang tay. phải, biểu cảm như vậy mới đúng chứ, ha ha ha. Bỗng một thân ảnh bí ẩn không thể nhìn rõ, chỉ thấy được phần giáp trên cánh tay xuất hiện giữa lúc tên phản diện xấu xa kia đang đắc ý, đó chính là ô chun sốc. Cậu tiến đến, dùng tay vò lên một màn lạnh lẽo, khi thời cơ đã chín mùi, cậu sẵn sàng tung chiêu. Chỉ nghe thấy một tiếng, băng chỉ, tên Nam Đông Húc như bị đóng băng tại chỗ, Catherine cũng được thả xuống. Sau đó Ô Chun Sốc đã nhanh chóng dìu Catherine đến nơi an toàn, giờ ta phải điều trị khẩn cấp trước đã. Nam Đông Húc lúc này bị đóng băng hết tay chân lại, chỉ có thể nghiến răng nhìn họ rời đi. Sau đó hắn ta đã dùng hết sức bình sinh để phá vỡ lớp băng đó ra khỏi cơ thể mình. Hắn ta dùng tốc độ rất nhanh lao vút đi như tên lửa, rất nhanh đã đuổi kịp Ô Chun Sốc đang dìu Catherine ở phía xa ô chun sốc thấy vậy nhanh ra chiêu tiếp theo bóng dốp sau đó lại tay đẩy catherine đang yếu dần đi vào đó khi ô chun sốc đẩy quả bóng đi ra xa cậu đã thầm nghĩ mình sẽ ném cô ấy ra xa nhất có thể đó là tất cả những gì mình có thể làm rồi và sau đó mình sẽ ẩn thân lần nữa cậu hoảng hốt khi thấy nam đông húc đến gần đành phải nói chiêu ẩn thân nhưng dường như là không kịp nam đông húc đã tiến đến nắm lấy đầu của cậu sau đó đánh cho cậu một trận đến thừa sống thiếu chết ô chun sốc bị tấn công xong khịu người đập đầu bên tảng đá vẫn không khác gì cái ngày ấy vào 7 năm trước bây giờ mình vẫn chẳng thể bảo vệ được ai cả han sung jun thì vẫn nhăn mặt đau đớn với đôi mắt như mù của mình anh không thể nhìn thấy không thể tung chiêu vào bất cứ đâu chít bỗng một con chuột đen có đôi mắt đỏ chạy qua không không chỉ là một con mà là cả một đàn chuột đến hàng trăm con đang nối đuôi nhau chạy đến phía của han sung jun chắc hẳn nó đã cảm nhận được nguy hiểm nơi mình đang trú nên chạy loạn khắp nơi để tìm chỗ trú mới tiếng chít chít vang khắp cả một bên sườn núi thật sự đây là một thảm họa đến cả lũ chuột cũng phải công nhận trận chiến này là một thảm họa chúng chạy náo loạn khắp mặt đất và đòn tấn công duy nhất mình còn lại chỉ thấy một cột lôi sáng bừng được phát ra từ chỗ mà han sung jun đang ngồi dư chấn của đòn tấn công này mạnh đến mức những con chuột ở tít đằng xa cũng bị thương đến thảm hại sử dụng tất cả các linh hồn đang sở hữu để hồi phục thể lực anh đã đang dần hồi phục dựa vào nơi quả tim một tiếng gọi khiến cho tên nam đông húc đang cầm trên cánh tay đứt lìa máu của ô chun sốc cũng phải ngưng lại dừng tay han sung jun lên tiếng tên võ lâm biến thái nam đông húc cầm cánh tay kia lên vung vẩy như thể là một báu vật khiến hắn sung sướng vậy không phải như vậy ngươi mới có biểu cảm đồng ý ta bỗng một nắm đấm được mạnh mẽ vung đến đột kẻ đen đuổi bị cú đấm nhắm trúng chính là nam đông húc hắn khom người nhận lấy cú đấm nhờ vào đặc kỹ diệt hỏa năng lực của người chạm vào ngọn lửa sẽ bị giảm mạnh kiếm khí đã bị phong ấn trong 10 phát hỏa kiếm đã bị phong ấn trong 10 phút những người khác ngoại trừ nam đông húc ra sẽ đều miễn nhiễm với ngọn lửa này anh chàng tung cú đấm kia khẳng khái nói một câu thật lớn ta là anh hùng của trung quốc bành bạch mộc ta vẫn còn sống đấy tên khốn rác rưởi khi tên nam đông húc đó đã bị bắn đi xa họ cùng nhau tính chiêu vì lửa của catherine đã được dùng rồi giờ chúng ta lùi lại thôi nhưng hắn ta không chịu buông tha cho đám người han sung run chút nào hắn cầm kiếm lên giận dữ mắng chửi đến tận bây giờ mà lũ sâu bọ này vẫn nhưng chiêu thức của hắn ta không thể dùng vì những lời nhắc của hệ thống đã hiện lên bạn không thể sử dụng kiếm khí nó đã bị phong ấn do kỹ năng diệt hỏa hắn ta chỉ có thể tức giận mà chửi thề khốn kiếp hùng chiến ngay lập tức sau khi hắn gọi những cột lôi sáng tím từ trên trời được mãnh liệt thu xuống những cột này sáng này đổ xuống như những cột chọc trời nhờ đặc tính độc nhất hùng chiến một vùng chiến đấu đã được thiết lập trong bán kính 30 mét. Tất cả mọi người ngoài Han Sung Jun và Nam Đông Húc ra đều không thể tiến vào chiến địa. Han Sung Jun đứng đờ người ra mà không hề nói. Tên Nam Đông Húc có vẻ vô cùng tự tin, hắn lại nở một nụ cười quỷ dị. Kiếm khí của ta đã bị phong ấn, nhưng ta vẫn có thể dùng chiến khí. Một tên mù thì có thể làm gì chứ? Nghĩ rồi hắn ta ngay lập tức phi đến tấn công Han Sung Jun đứng đờ người trên mặt đất. Han Sung Jun đứng dưới mặt đất không phải là không biết gì, mình có nó từ khi nào nhỉ? Linh nhãn, thứ có thể nhìn thấu những đòn công kích ngoài tầm nhìn mình. Mình từng nghĩ nó chỉ có thế thôi, bao gồm cả bức tường được dựng bao quanh phạm vi 30 mét. Mình có thể nhìn rõ đến từng viên đá trong khu vực này. Không ngờ sau khi mất đi cặp mắt, mình lại có thể thấy được càng nhiều thứ hơn, cho đến nay mình chưa lần nào sử dụng linh nhãn đúng cách cả. Như thế là, mình đã mở ra con mắt thứ ba vậy. Bạn đã khai phá được chân linh nhãn, kỹ năng linh nhãn đê trừ đã được thăng cấp lên bậc B, một trận chiến sinh tử đang được diễn ra. Nơi mà mạng sống của bạn giờ đang phụ thuộc vào các giác quan chiến đấu, kỹ năng giác quan thứ sáu C cộng đã thăng cấp lên bậc B. Giác quan thứ sáu thứ mà mình đã hoàn toàn quên lãng sau khi có được giờ đã tiến hóa và giúp cảm quan của mình trở nên rõ ràng hơn màn hình lại hiện thông báo bạn đã thành công sống sót trong trận chiến với một cao thủ kiếm thuật kỹ năng thợ săn ác quỷ c đã được thăng lên cấp b trong một khoảng thời gian ngắn cơ thể bạn đã phải chịu nhiều nguy hiểm vượt qua giới hạn của nó kỹ năng tần huyết b trừ đã thăng cấp lên b cộng nam đông húc khá bất ngờ vì điều này hắn ta liền dùng sức nhảy ra phía xa với điều này cùng với năng lực của nam đông húc đã bị suy giảm giờ mình có thể chiến đấu sòng phẳng với hắn rồi hai người bọn họ đều đã sẵn sàng lao vào đánh nhau thẳng mặt tên nam đông húc khá bất ngờ đánh giá tình huống gì đây võ công của hắn sao lại tiến bộ thế được lưỡi kiếm cũng sắc nhọn hơn nữa bên phía của han sung jun thì lại có một sự tiến bộ đến đáng kinh ngạc kích hoạt kỹ năng mật ảnh bộ c cộng người chơi đang di chuyển tới khi vực tối tốc độ di chuyển của người chơi sẽ tăng 30%, mươi han sung jun rất nhanh lao đến phía của tên nam đông húc kia kích hoạt kỹ năng gia tốc tức thì kích hoạt kỹ năng phong nhã như gió toàn bộ tốc độ sẽ tăng 70%, điểm tích lũy đang sử dụng 7 trên bảy kích hoạt kỹ năng loạn kiếm giao tranh C cộng, tốc đánh của vũ khí có lưỡi sắc sẽ tăng 20%. Điểm tích lũy đang sử dụng 10 trên 10, anh đã lao đến để chém vào người tên nam đông húc kia. Anh khó nhọc nhẩm tính trong lòng, kể cả mình có dùng toàn bộ kỹ năng, mình và gắn cũng không ở cùng một đẳng cấp, như vậy là quá mạo hiểm. Thêm nữa 10 phút sau kỹ năng bị khắc chế của Nam Đông Húc sẽ được phục hồi, mình cần phải kết thúc trận chiến này khi liệt hỏa vẫn còn có tác dụng lên hắn. Thứ duy nhất có thể xoay chuyển tình thế trong một trận đấu cận chiến là yếu tố bất ngờ, Nói rồi anh Phi Mạnh thanh kiếm sắc nhọn kia về phía của Nam Đông Húc. Tên Nam Đông Húc kia nở một nụ cười quỷ dị xấu xí, ngươi đã đưa ra một sự lựa chọn ngu ngốc vì sự do dự của mình. Hắn ta dùng một nắm đấm vung về phía này và hét lớn, tên ngu xuẩn. Cú đấm này quả thực quá mạnh, Han Sung Jun bị đánh ngã nhào về phía sau mà không hề có một chút phòng bị nào. Nhưng Han Sung Jun không hề hắn gì cả, anh chỉ nhàn nhạt, nhạt nói ra ba chữ, Thiết huyết kiếm, kích hoạt kỹ năng Thiết huyết kiếm. Từ phía của Nam chính bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm thứ hai, nó cũng dài, sáng sắc nhọn và đặc biệt là phi về phía của tên nam đông húc kia một cách vô cùng bất ngờ thanh kiếm này xuyên thẳng giữa bụng của nam đông húc khiến cho hắn cũng không ngờ đến từ miệng hắn phun ra một dòng huyết hắc hắn chỉ biết run rẩy khi thanh kiếm đã xuyên hẳn qua người mình nam đông húc nhau mày cáu giận hắn ta cũng nhận ra mình bị đánh vào chúng điểm yếu chết tiệt kiếm đâm vào đan điền của ta nếu muốn bình phục hoàn toàn ta phải mau chóng rút lui đặc kỹ liệt hỏa đã hết tác dụng đặc tính chiến đấu mạnh mẽ đã hết tác dụng khu vực chiến đấu trong bán kính 30 mươi m sắp được khôi phục cho phép sự can thiệp từ bên ngoài những người ở bên ngoài cuộc chiến cũng đã hô lên la chắn biến mất rồi Nam đông húc lúc này cũng nghiêm túc ta đã chơi đủ quá mức rồi lần sau ta sẽ kết thúc trận chiến này hắn ta lấy ra một viên đá có ấn ký tỏa ra màu hồng và giữ ở trên không trung một vòng tròn sáng lớn được hiện ra quanh đó tỏa ra ánh sáng xanh kỳ ảo ô chun sốc cũng nhận ra là kết giới hắn ta đang cố trở về thứ nguyên võ lâm vào khoảng khắc đó tất cả đều cảm nhận được nếu không tiêu diệt nam đông húc ở đây địa cầu sẽ gánh chịu hậu họa khôn lường họ đồng loạt bay lên để giữ chân hắn ta không thể để hắn trốn thoát, ngăn hắn ta lại. Nan Đông Húc đứng trước kết giới quay đầu lại nhìn và nói một cách khó hiểu, sao? Trốn thoát à? Hắn ta vung kiếm ra, hỏa kiếm, ngay lập tức thanh kiếm cháy bừng bừng như lửa. Sau đó hắn vung thanh kiếm này về hướng của hội Han Sung Jun đang đứng. Ca Thơ Jin là người đầu tiên đứng lại ngơ ngác nhìn theo thanh kiếm. Thanh kiếm rất nhanh bay về thành phố bên dưới khiến cho một tòa nhà cao tầng dưới đó đổ nát đến thảm hại. Han Sung Jun đứng đầu ngăn thanh kiếm tiếp tục bay về phía trước. Kỹ năng khiên phản đòn đã bị vô hiệu hóa, sát thương hấp thụ không được giải phóng. Catherine gọi trong hoảng hốt, sung hun, tay của anh. Nhưng nam chính không hề để ý mà hét lớn, đừng để tâm, kẻ thù vẫn còn ở đây. Có tiếng gọi, Han sung Jun. Ngay từ đầu ta đã có thể một đòn kết liễu ngươi, ngươi thật sự mong đợi kết cục này sao? Han sung Jun nghiến răng, đôi mắt sáng quắc lên, bực thật, nhưng mình không thể đáp trả được gì. Nam Đông Húc lần này thật sự đứng trước kết giới chuẩn bị rời đi, anh ta để lại một câu nói, ta sẽ quay lại sớm thôi, nói rồi hắn ta bình tĩnh đi qua kết giới sau đó nam chính vì mệt quá mà đã ngã gục ở trên nền đất lạnh lẽo trước sự ngỡ ngàng và lo lắng của mọi người tại thứ nguyên võ lâm nam đông húc quay trở lại chỗ ở những tên đồ đệ thấy vậy nhanh nhẹn ra đón thiếu chủ người đã quay trở về rồi lúc này hắn ta xác nhận đã quay về nhà thì mới khuỵ xuống ho khụ khụ trên mặt đất sau đó phun ra từng ngụm máu có lẽ hắn ta cũng đã phải gắng gượng rất lâu để có thể về tên đồ đệ kia sợ hãi thiếu chủ người sao vậy nhanh lên mau truyền thái y nam đông húc lấy một tay lau vệt máu trên khóe miệng đôi mắt chất chứa đầy sự thù hận hang sung run bằng mọi giá ta phải khiến ngươi sống không bằng chết ở một bệnh viện nọ ở tokyo han sung jun khó nhọc mở nửa con mắt ra aji echika thở hắt ra gọi tên han sung jun cậu tỉnh lại rồi sao nam chính khó nhọc tự đỡ bản thân ngồi dậy nửa thân trên của cậu là đầy những vết băng bó chẳng chịt cậu cũng khó nhọc hỏi đây là đâu bệnh viện aji echika còn nhắc nhở cậu chưa thể cử động được cô nàng khó xử nói cậu bị thương rất nặng tôi không biết phải bày tỏ như thế nào đối với sự hy sinh to lớn của cậu nhưng ngay lập tức cậu vung tay một cái mang theo ánh sáng xanh khiến cho Chika giật mình, kích hoạt kỹ năng nhược huyết. Cậu vô cùng thần nhiên nói, tôi vẫn ổn mà, anh với tay bỏ đống bông băng trên mặt và trên người xuống, nhàn nhạt hỏi, những người khác đâu? Sau đó Han Sung Jun đã hùng hùng hổ hổ đến phòng nghỉ của Catherine. Anh chàng đẩy mạnh rèm che, miệng gọi, Catherine, cô. Lúc này Catherine đang ở trần nửa thân trên để băng bó, bên cạnh còn có một y tế. Sự xuất hiện của anh khiến cho cô nàng sợ hãi và hét vang khắp bệnh viện. Anh chàng Ô Chun sốc thì phải dùng nặng để di chuyển anh chàng khó nhọc đi từng bước miệng không ngừng chửi thề ai ra đờ mở lời khi nhìn thấy nam chính cậu đã vui như nở hoa a à han sung jun mặt anh bị sao vậy han sung jun đành giải thích với vẻ mặt bất đắc dĩ a à, tôi đến phòng của ca thơ Jin rồi ừm thấy cô ấy vẫn khỏe như vâm vậy chắc cô ấy không làm sao đâu nhưng mà kim sung hun không có ở phòng cậu biết anh ta đi đâu không ô chun sốc trả lời tôi chỉ gặp anh ấy một lúc sáng nay thôi chắc tâm tình anh ấy đang tệ anh ấy bị phế mất cánh tay phải Han Sung Jun đã đi lên sân thượng và tìm được Kim Sung Hun. Anh đây rồi, a à, đến rồi, ma kiếm sư đã tới. Nam chính nghĩ hoặc ngẫm nghĩ về ba chữ ma kiếm sư. Kim Sung Hun nhìn xuống tay của Han Sung Jun, tay trái của cậu, cậu dùng kỹ năng để hồi phục nó à? Đúng thế, quả là một kỹ năng không tưởng. Cậu có tài năng khiến người khác bất ngờ đấy. Anh chàng vén chiếc tay áo ra để lộ một khúc tay đã cụt, miệng nói với giọng trầm buồn, ừm, chắc là cậu nghe nói rồi, cánh tay phải của tôi không cứu được nữa. Chợt Han Sung Jun lên tiếng khai khẽ, tôi xin lỗi. Nếu tôi mạnh hơn, chuyện này đã không xảy ra kim sung hun đưa bàn tay mình lên an ủi đừng đổ lỗi cho bản thân tôi có kỹ năng bù lại mà anh chàng để lộ một chiếc giáp vô hình vô cùng lớn và mạnh mẽ nam chính đi đến chống hai tay lên lan can tôi leo như điên lên tòa tháp thử thách đó chỉ để trở nên mạnh hơn dường như tôi bị thao túng bởi thứ gì đó nó khiến tầm nhìn của tôi trở nên hạn hẹp cũng không phải chuyện xấu tôi chắc rằng việc đó sẽ khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn nữa nhưng kẻ mạnh phải giúp kẻ yếu ít nhất đó là lý tưởng sống của tôi Han Sung Jun bộc bạch những lời từ tận đáy lòng, tôi đã học được rất nhiều từ trận đấu này, tôi đã nhớ ra một thứ quan trọng mà tôi đã lãng quên mất rồi. Kim Sung Hun gỡ bỏ chiếc mặt nạ để lộ một khuôn mặt thanh tú, tôi thấy nhẹ lòng. Vì một kẻ mạnh như cậu không phải là một tên điên xấu xa, tôi không thể nhìn ra suy nghĩ của cậu trong lần gặp mặt đầu tiên ở tòa tháp. Anh chàng mời Han Sung Jun, cậu hút một điếu không? Nam chính chỉ nhẹ nhàng trả lời, không, tôi không chơi với thuốc là và bia rượu. Han Sung Jun giật mình nhìn sang, ừ. Kim Sung Hun cười danh mãnh trước biểu cảm có phần đần ra của Han Sung Jun. À phải rồi nhỉ, tôi quên chưa xưng danh cho cậu, quả thật Kim Sung Hun có một khuôn mặt thật sự khôi ngô đẹp trai. Anh có một đôi mắt màu vàng kim sắc bén, chiếc mũi cao, khuôn mặt góc cạnh nhỏ nhắn ấn tượng. Cảnh chuyển đến bức ảnh những người tham gia cuộc chiến hôm ấy. Han Sung Jun đã tham gia một buổi phỏng vấn của đài truyền hình. Khi đi ra ngoài, anh đã đưa chiếc vòng cổ chóp cơ màu đen có điểm xuyến một sợi xích vàng nhỏ cho Catherine. Cô nàng cũng vui vẻ nhận lấy và đeo lên cổ. Sau đó Catherine cùng Kim Sung Hun và những người khác vẫy tay bỏ ra ngoài, để lại nam chính ở lại. Han Sung Jun mặc lại bộ vest đỏ ngầu lòi của mình. Anh thầm nhầm tính, kiểu thiết kế vạt áo này chắc hẳn là nó đã được nâng cấp lên đôi chút từ lúc nó được trùng tu. Cậu lấy thanh kiếm dài đỏ của mình ra, trang thiết bị đều trong điều kiện tốt nhất. À thì do mình đã ngăn chặn một đại họa xảy ra, mình đoán là mấy dịch vụ kiểu này cũng là có thể đoán được. Rồi anh nhảy lên giường nằm một cách khoan khoái, vù, ba ngày vừa qua để trả lại hòn đá đúng là hỗn loạn thật đấy, mình thật sự không muốn trở nên nổi tiếng thế này. Anh chàng lại mở điện thoại ra xem xét tình hình, ê, video về trận chiến đã tràn lan khắp nơi rồi sao? À, là bản ghi từ trực thăng của hiệp hội thợ săn Nhật Bản. Màn hình điện thoại hiện rất nhiều lời bàn tán, người thách đấu nào cũng mạnh điên như thế này sao? Anh ta đang phải gồng gánh cả tim một mình, anh ta đã giải quyết cả vụ việc lần này rồi sao? Tôi nghĩ tôi biết người đó là ai đấy, từng có một trung tâm tập luyện chỉ dành riêng cho người chơi với cái tên Bạch Liên Hoa và cậu ta đã luyện tập ở đó suốt 7 năm dòng. Ok, mời táo xạo lìn tiếp theo vào trầu. Không đời nào một kẻ bất tài như vậy lại có thể đánh đuổi quái vật cũng như đập tan cả một tòa nhà dễ dàng thế được, ước gì ấy anh ta chiến đấy như ảnh đao thật luôn ấy anh ta giỏi chiến đấu thật đấy gọi anh ta là ảnh đao cũng không có gì là lạ thật luôn lờ o lờ han sung jun có chút phiền não a à, đây là cái mà anh kim sung hun nhắc đến với cái tên ảnh đao sao nhưng không thể tin được anh ta lại là lôi đế lôi đế thậm chí là trong hàng ngũ 30 thợ săn danh s tại hàn quốc biệt danh của anh ta cũng là hùng mạnh nhất anh ta đã phá tan những cánh cổng mà các thợ săn danh s khác không tài nào có thể bắt kịp có thể nói anh ta là anh hùng của hàn quốc anh nhớ về cuộc hội thoại với kim sung hun tại sân thượng hôm ấy khi anh ta đưa cho bí thư, nếu có chuyện gì xảy ra, cậu có thể liên hệ cho tôi, tôi nói thật này, cậu có thể coi nó là lời chiêu mộ cũng được, cậu cũng có thể liên hệ với tôi vì những lý do nhỏ nhặt hơn, hoặc có thể nói là liên hệ vì lý do gì cũng được, chiêu mộ. Màn hình lại thông báo, hết thời gian, cha, mình sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ để có thể xứng đáng với biệt danh ảnh đao. Đang quay trở lại tháp thí luyện, quay về tháp thôi. Sau đó Han Sung Jun đã ngồi dạp trên nền đất tại tháp thí luyện, thông báo, bạn đã tiến vào sảnh tầng 11. Trận chiến với Nam Đông Húc đã dạy cho mình một bài học anh nhàn nhạt nói, cửa hàng chính là sức bền. Nhược huyết là một trong số các kỹ năng chữa trị mạnh mẽ nhất mà mình có, nhưng nó không được kích hoạt nếu sức bền của mình không đủ. Đã đến lúc mình cần kiếm thêm một kỹ năng hồi phục sức bền rồi. Nam chính dùng một ngón tay linh hoạt lướt lên màn hình, hừng, tất cả các kỹ năng đều có thông tin không rõ ràng. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này trong khi đi chọn mua kỹ năng là mua hết tất cả. Bạn đã mua tự động hồi phục sức bền để trừ, mô tả tất cả sức bền sẽ được tự động hồi phục 0.07% mỗi 180 giây. Bạn đã tiêu 15.000 điểm, bạn đã mua hấp thụ ánh trăng e trừ mô tả khả năng hồi phục sẽ tăng 100% khi tiếp xúc với ánh trăng bạn đã tiêu 10.000 điểm bạn đã mua hấp thụ ánh mặt trời e trừ mô tả khả năng hồi phục sẽ tăng 10% khi tiếp xúc với ánh mặt trời bạn đã tiêu 10.000 điểm bạn đã mua tăng trưởng quá độ c trừ mô tả tất cả khả năng hồi phục vật lý và sức bền sẽ được tăng 70% bạn đã tiêu 20.000 điểm bạn đã mua tiếng gọi của máu c trừ mô tả khi hấp thu máu của một đối thủ mà người sử dụng đã giết sức bền và hp sẽ được hồi lại dựa trên lượng máu hấp thu bạn đã tiêu 20.000 điểm sau đó han sung jun đứng nhìn những thứ mình đã mua với biểu cảm vô cùng hài lòng mình đã tích đủ điểm để mua tất cả những kỹ năng mình cần mà vẫn còn thừa nữa kích hoạt đặc quyền kết hợp kỹ năng đang mở một nội dung kỹ năng xin hãy chọn ra những kỹ năng để đem đi kết hợp từ những kỹ năng mà bạn sở hữu đầu tiên mình sẽ kết hợp những kỹ năng có tác dụng giống nhau hấp thụ ánh mặt trời e trừ hấp thụ ánh trăng e trừ đã hoàn thành kết hợp kỹ năng kỹ năng quang hợp c trừ đã được tạo ra kỹ năng quang hợp c trừ thông thạo 0%, tác dụng khả năng hồi phục sẽ tăng 200% khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc mặt trăng người sử dụng sẽ có thể hấp thu mana thông qua ánh sáng. Được rồi, cấp kỹ năng cũng tăng khá nhiều và ưu điểm của hai kỹ năng được kết hợp rất tốt. Giờ nếu mình trộn thêm cả tiếng gọi của máu vào thì sẽ tuyệt lắm. Quang hợp C cộng, tiếng gọi của máu C cộng đã hoàn thành kết hợp kỹ năng, kỹ năng huyết khế C cộng đã được tạo ra. Kỹ năng huyết khế C cộng, thông thạo 0%, tác dụng người sử dụng sẽ có thể rút đi HP, sức bền và mana từ máu của sinh vật mà người chơi đã giết. Ha Sung Jun nói một cách chán nản, "Ừm, cái này thất bại rồi, cấp kỹ năng không tăng và các ưu điểm của quang hợp cũng biến mất luôn. Vậy, bạn đã mua tiếng gọi của máu C bạn đã tiêu 20.000 điểm, Flex, anh chàng nhìn vào màn hình đặt hàng, mua thêm lần nữa là được, dù sao mình cũng có nhiều điểm mà. Mình sẽ kết hợp huyết khế với tiếng gọi của máu thêm lần nữa, tiếng gọi của máu C huyết khế C đã hoàn thành kết hợp kỹ năng, một kỹ năng mới đang được tạo ra. Đang tạo ra kỹ năng kẻ tìm kiếm sự thật của máu B, Han Sung Jun giật mình, ồ, cấp B này. Kỹ năng kẻ tìm kiếm sự thật của máu B, thông thạo 0%, hiệu ứng cơ bản, người sử dụng sẽ có thể rút đi sinh lực, thể lực và mana từ máu của sinh vật và sẽ nhận được khả năng khống chế máu mạnh mẽ, hiệu ứng chi tiết, tất cả máu người sử dụng bị mất sẽ tự động hồi phục dần dần. Mình có thể rút đi sinh lực, thể lực và mana trong máu và còn điều khiển được máu sao? Đó là cái gì thế? Nói rồi Han Sung Jun dứt khoát lấy kiếm chém vào tay mình đến đổ máu. Những giọt máu đỏ cứ thế nhỏ máu nhỏ xuống. Nam chính có chút bất ngờ, hở, ừ, thật sự là điều khiển máu này. Ồ, mình có thể tạo ra bất kỳ hình dạng nào tùy ý, để xem thứ như thế này ô thậm chí mình còn có thể ép ra máu dù cho không trực tiếp chém vào da thịt dù mình sẽ phải cắt ra cắt thịt mới có thể nhanh chóng sử dụng được lượng máu lớn kẻ tìm kiếm sự thật của máu ha Sung run cười nhẹ tỏ vẻ hài lòng kỹ năng này sẽ hữu ích đấy và mình còn dành ra thêm thời gian để nâng cấp con mắt thật sự đã hoàn thành kết hợp kỹ năng một kỹ năng mới đang được tạo ra kỹ năng hỏa long nhãn a cộng đã được tạo ra kỹ năng hỏa long nhãn a cộng thông thạo 0%, hiệu ứng cơ bản quyền lực của hỏa long sẽ được yểm lên con mắt để người sử dụng có thể nhìn thấy hiệu ứng chi tiết người sử dụng có thể nhìn thấy thông tin đồ vậy và nhìn thấu người nói dối của người khác kỹ năng hỏa long nhãn đang được tạo ra áo vách đuôi tôm cũ của bá tước ma cà rồng người sử dụng có thể tạm thời tạo ra một lá chắn bằng cách tiêu tốn sinh lực của mình đôi giày tăng tốc khi được yểm ma pháp sẽ có thời gian tăng tốc gia tăng đây là những thứ mà khi trước mình không thấy được và anh lấy ra một thanh kiếm dài đôi mắt anh sáng quắc lên thiên huyết ma kiếm khi người sử dụng đã đạt đến cảnh giới kiếm hỏa huyết công lên đến mức tối đa tuyệt chiêu sẽ được mở khóa kiếm hỏa đó là phương pháp giúp cho nam đông húc có thể phá hủy cả vùng Shinjuku chắc hẳn chỉ có những người đã đạt đến cấp bậc đó mới có thể thức tỉnh khả năng thật sự của thiên huyết ma kiếm mình chỉ nghĩ nó là một thanh kiếm khá tốt mà thôi không ngờ nó lại có cả năng lực ẩn như thế han sung jun đưa tay lên màn hình vậy đi thôi đang tiến vào tầng 11 của tháp thí luyện độ khó khó chủ đề thí luyện hiện tại là thanh lọc tâm trí thời gian còn lại 7 ngày điều kiện qua ải hoàn thành thí luyện thứ bảy trong thời gian còn lại điều kiện thất bại người thách thức chết hoặc hết thời gian phần thưởng hoàn thành thí luyện gương cố thanh lọc S trừ hình phạt thí luyện thất bại chết han sung Jun gương mặt hứng hở vô cùng sẵn sàng một người ở bên trong nói chào mừng đến với ngôi đền thanh tẩy ngôi đền thanh tẩy ư người vừa lên tiếng có một dáng người to lớn vạm vỡ anh ta có một bộ tóc dài và ăn mặc như thổ dân vậy anh ta ngồi vắt chân chữ ngũ lên giọng giờ cậu sẽ phải trải qua các thí luyện được các vị thần thanh tẩy đưa ra và những thí luyện này sẽ tiếp tục đến khi cậu chết dù chỉ là một kẻ thám hiểm còn con nhưng cậu dám chấp nhận những bài thí luyện của thần này vậy nên cậu sẽ phải đối mặt với hậu quả của nó nam chính hỏi vậy tôi sẽ phải làm gì để vượt qua bài thí luyện đầu tiên đây ngươi thậm chí còn không biết các quy tắc của các bài thí luyện trong đấu trường thuộc bảy vị thần đứng đầu sao không anh chàng suy nghĩ chắc hẳn đó là không gian của hắc kỵ sĩ đã xâm chiếm giai cấp ở tầng năm anh chàng kia cho mày nói ta không hiểu sao một kẻ thám hiểm ngu ngốc như ngươi có thể đến được đây anh chàng thở ra một hơi chán nản thôi được ta sẽ giải thích thí luyện cũng đơn giản thôi hãy chứng minh thân thể niềm tin và tâm trí của mình đầu tiên là thân thể cuối cùng là tâm trí cũng là thí luyện khó khăn nhất Phương thức vượt qua thí luyện rất đơn giản. Ở mỗi phòng thí luyện sẽ có một giám mục cấp cao đang chờ ngươi, ngươi chỉ cần tiếp tục tiến lên căn phòng tiếp theo bằng cách giết hoặc thuyết phục người đó. Han Sung Jun lên tiếng hỏi, vậy là tôi chỉ cần vượt qua được kẻ đó, bất kể là dùng phương thức nào. Tên kia cười cười, ta đã giải thích cho ngươi đầy đủ rồi, ngươi có thể tự mình tìm ra đáp án cho bản thân. Vậy bắt đầu thôi, thí luyện đầu tiên, nói rồi hắn ta nhanh chân phi đến chỗ của Han Sung Jun và dùng những đòn mạnh tay áp sát. Hắn hẳn là thuộc cấp bậc của một kẻ đã nhận được danh hiệu tiên phong. Han Sung Jun đưa một ngón tay ra sau, đang kích hoạt kỹ năng kẻ tìm kiếm sự thật của máu. Rồi sau đó anh dứt khoát đưa tay bắn máu về phía kẻ địch. Đoàn của anh đã chuẩn xác ngắm giữa trán của tên kia khiến hắn trợn tròn cả hai mắt và ngã ngửa ra sau. Sau đó anh hiên ngang đứng tự đánh giá, đờ mờ, cái kỹ năng này cũng điên rồ thật. Anh cất lời, cảm ơn vì đã giải thích cho tôi. Tên kia ngã trên mặt đất và bất động. Hệ thống hiện lên thông báo, bạn đã hấp thụ linh hồn của giám mục Johan, độ thông thạo đã được tăng 5,8% quản trị viên giám mục của bảy vị thần rất kinh ngạc trước cảnh mình vô tình nhìn thấy quản trị viên kiếm giả chảm thần đang gật đầu trước hành động của bạn quản trị viên chiến binh của thế giới đã sụp đổ cầu mong bạn là kẻ thú vị quản trị viên kẻ tìm kiếm thần thánh nói rằng bạn không cần lo bạn đang làm rất tốt nhiệm vụ khẳng định bản thân Sung jun thầm nghĩ trong lòng trong biệt danh thì mình nghĩ mình nhận được sự chú ý của bọn họ vì thí luyện này có liên quan đến các vị thần quản trị viên thiết huyết bạo vương bất ngờ trước hành động của bạn quản trị viên bạch hạc kiếm sư không vui vì bạn tiến vào thí luyện mà không nói gì hết cái gì chứ mình đâu biết làm sao để liên hệ với các quản trị viên đâu rồi anh ngồi xuống bên cạnh thân thể bất động của giám mục johan anh lấy ra một tấm gương có vật phẩm này quản trị viên giám mục của bảy vị thần đang yên lặng quan sát bạn quản trị viên chiến binh của thế giới đã sụp đổ ấn tượng về lòng tham của bạn quản trị viên kiếm giả chảm thần gật dầu như thể mình hiểu đang kích hoạt kỹ năng hỏa long nhãn tấm gương chứa đựng thần lực của giám mục cấp cao c cộng tấm gương mà giám mục cấp cao johan đã yểm thần lực của mình lên hàng ngày người sử dụng có thể tận dụng thần lực để tạo ra một màn chắn thần thánh một lần duy nhất khi tạo ra một màn chắn thần thánh tâm trí có thể bị hủy hoại đây là thông tin cơ bản sau đó là dòng thông tin mà chỉ có hỏa long nhãn mới có thể nhìn thấy được thần lực bên trong tấm gương có thể sẽ dẫn đường cho người sử dụng chứng minh được định mệnh của mình han sung run cầm chiếc gương đó lên có thể sẽ dẫn đường cho người sử dụng chứng minh được định mệnh của mình à ý nghĩa của câu này là thế quái nào chứ nghe giống như nó chỉ là vật phẩm tạo ra màn chắn bảo vệ dùng một lần vậy anh khẳng khái bước đi về phía cửa anh đặt tay lên tấm cửa từ từ cảm nhận hy vọng sẽ có thêm thật nhiều lần minh chứng thân thể một kẻ thám hiểm ngoại lai mà ta thậm chí còn không biết tên, thế mà lại có thể đến được đây nhanh như vậy. Một cô nàng với bề ngoài xinh đẹp nổi bật ngồi trên ghế, cô nàng có một mái tóc vàng, đôi mắt đỏ vô cùng nổi bật, cô nàng cất tiếng nói vô cùng thanh thoát, chắc hẳn Johan đã hết thời rồi. Han Sung run lên tiếng hỏi, cô là giám mục ở thí luyện thứ hai à? Cô nàng cho nhẹ mày đáp lại bằng một giọng nguy hiểm, đúng vậy, nhà thám hiểm thân yêu. Sau đó cô nàng tự giới thiệu, ta là giám mục của thí luyện thứ hai, Jen, cô nàng nắm chặt tay vào thanh đỡ trên thân ghế sau đó cô nàng dứt khoát đứng dậy dùng sức ném chiếc ghế về phía của nam chính kèm theo một câu nói có đôi phần châm chọc rất vui được gặp người han sung jun rất dễ dàng dùng tay khống chế chiếc ghế miệng châm chọc cô cũng dùng đến bạo lực vậy nên chắc hẳn đây cũng là thí luyện chứng minh thân thể cô nàng dùng sức chạy như bay về phía han sung jun để áp chế anh sau đó cô nàng nhảy lên hai tay đưa ra sau nói một câu đầy thâm trầm chính xác Dên vung thanh kiếm của mình đến trước mặt anh từ đó tỏa ra một thứ ánh sáng tím vô cùng huyền ảo nam chính vừa tránh chiêu vừa ngước nhìn lên đánh giá kiếm khí này cảm tưởng như mình từng dùng nó rồi kích hoạt quyền năng bậc thầy kiếm khí kích hoạt kỹ năng lôi kiếm khí sau đó han sung run dùng tay không vẩy mạnh chưa sáng bừng về phía rên cô nàng bất ngờ đến há hốc mồm chỉ thấy một dòng máu phun ra mãnh liệt cô nàng rên đã bị thương ở cánh tay cô nàng chống thanh kiếm trước người để tự vệ miệng nghi hoặc ầm ao ra làm thế nào một tên thách đấu giả quen lại có thể dùng thông thạo ao ra được chứ han sung dung cầm thanh kiếm trước người liếc mắt nguy hiểm về phía rên anh lên tiếng một cách đầy lãnh đạo sao cô có thể mà tôi lại không thánh lực chúa ban đó là cách những mục sư như ta có được sức mạnh cô nàng kia lớn tiếng ta chỉ không ngờ một kẻ không có chút thánh lực nào lại có thể điều khiển thứ kiếm khí không tưởng như thế han sung jun nghi hoặc thánh lực rồi cô nàng lại gọi ra một loạt chiêu thức xanh lá nam chính đứng nhìn đánh giá sát thường đó quả thật chí mạng thánh lực thứ sức mạnh phiền phức sau đó hai người đã có những màn đấu kiếm thật sự căng thẳng han sung jun lên tiếng theo những gì tôi nghe được từ vị linh mục đầu tiên chẳng việc gì phải giết người mới vượt qua mấy cái thí luyện này cả nghe tôi nói liệu cô có thay đổi suy nghĩ không Dên mặt rất hưng phấn ta không biết nữa nếu ngươi có kỹ năng thuyết phục thần thánh thì may ra nam chính vươn tay ra nói một câu có bao nhiêu vòng thí luyện thân thể kiểu này thế Dên lên tiếng đầy bất bình ngươi quả là một tên ngạo mạn ngươi cũng thử thái quá chắc ngươi nghĩ mình thắng rồi nhỉ cứ thắng đi rồi hãng hỏi mấy câu hàm hồ đấy cô nàng vung kiếm lao đến han sung run đứng im lặng không nói gì cả kích hoạt kỹ năng gia tốc tức thời sau đó nam chính đã nhanh chân lao đến áp chế dên bằng một tay đẩy cô nàng áp sát vào tường anh khẳng khái lên tiếng tôi đã thắng cô nàng giám mục duyên có vẻ không hài lòng với kết quả này sao lại như thế này giờ thì nói cho tôi biết tiến trình khảo nghiệm đi cô nàng có chút ngượng hai bên má đã đỏ hồng cả lên cô nàng nhẹ giọng hơn khi nãy ngươi có ý định lấy thứ gì đó đi không quản trị viên chiến binh của thế giới sa ngã đang chờ đợi câu trả lời của bạn quản trị viên thiết huyết bạo vương nhau mắt lườm bạn quản trị viên bạch hạc kiếm sư đang tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi này ha sung run dứt khoát trả lời tôi không có hứng thú với thứ đó dên cười một cách hưởng hờ ha ha thế thì tốt quản trị viên thiết huyết bạo vương đồng tình với Zen. quản trị viên bạch hạc kiếm sư nói rằng cô ấy biết bạn là người tốt quản trị viên thần tính truy giải nhìn bạn với ánh mắt tò mò han sung run lên tiếng hỏi lại sao cô lại hỏi thế ai lại đến tận đây chỉ để làm vậy ngươi nghĩ người khác cũng giống ngươi ư làm nhà thám hiểm mà ngươi vẫn còn nai tơ nhỉ cứ đưa cho tôi chỉ dẫn thí luyện đi hiện tại còn có hai ải thí luyện thân thể nữa khảo nghiệm đức tin sẽ bắt đầu từ ải thứ năm và kết thúc ở ải thứ sáu cuối cùng chỉ có một cuộc khảo nghiệm thần lực duy nhất đúng không đúng vậy lúc này han sung jun vẫn đang nắm chặt tay của jen không buông ra nhưng trước khi đi tới đó ngươi nên từ bỏ thì hơn jen lên tiếng một cách thần bí chưa có ai vượt qua được ải thí luyện thứ bảy cả ai tới ải đó cũng hoặc là phát điên hoặc là chết vì thất khiếu chảy máu không ngừng han sung jun ngay lập tức dùng chiêu thức để kiểm chứng những lời mà jen nói kỹ năng hỏa long nhãn xác nhận đây không phải lời nói dối cô nàng đắc ý vì dường như sau lời nói này han sung jun có vẻ đã bị mất tập trung đi đôi phần jen cười cười đôi mắt không để lộ ra cảm xúc vậy thôi lời cuối ta muốn nói với ngươi cũng lâu lắm rồi ta chưa từng đấu một trận sảng khoái như vậy." Nam chính nhàn nhạt, nhạt đáp lại, "Nếu có cách nào đó để có thể thoát khỏi đây mà không phải giết cô, hãy nói cho tôi biết." Duyên trả lời lạnh lùng, "Không có cách nào đâu." Anh lại hỏi, "Cô không sợ chết à?" Dên cười một cách ghê rợn, hai mắt cô sáng quắc lên, "Sợ gì chứ, ta sẽ quay trở về với tòa tháp thôi mà." Han Sung Jun nghe lời này thì rứt khoát vung thanh kiếm của mình lên chém một cách vô cùng dứt khoát, chỉ thấy máu tươi vung ra tung tóe, trì hoãn cũng chẳng thay đổi được gì. Sau khi Han Sung Jun giết Zen, màn hình hiện lên thông báo bạn đã thu thập linh hồn của mục sư Gen, độ thành thạo đã tăng 8,8%. Han Sung Jun bước đi khỏi cánh cửa thứ hai, anh cảm thấy rất khó chịu, bằng cách nào đó, mình thấy thật ghê tởm. Cậu khẳng khái bước ra mở cánh cửa thứ ba, bên đó lại có một anh chàng vạm vỡ đầu hói đứng chờ anh. Hắn ta chưa kịp lên tiếng đã vung kiếm lên. Ta là Lê Silian, vị lai kiếm của thần nghiệm chứng. Từ giờ ta sẽ khảo nghiệm võ thuật của ngươi, hãy chứng minh bản thân ngươi xứng đáng được đi tiếp. Rồi hắn ta vung kiếm lên trời, thanh kiếm ngay lập tức bùng lửa lớn, lưỡi kiếm ao ra, nam chính đứng nhìn theo dõi không hề ổn định nhưng đó chắc chắn là hỏa kiếm mới tới ải thứ ba đã có hỏa kiếm rồi tức là kể từ thời kiểm này mình phải mạo hiểm tính mạng nói rồi hai người họ lao vào nhau giao chiến khi bị anh chàng lê shilian áp sát han sung jun đã nhanh nhẹn lùi ngược về phía sau anh cảm nhận nhưng có gì đó rất kỳ quái cả năng lực thể chất và chiêu thức của ông ta đều không so được với mình vậy tại sao kiếm khí của mình lại tiêu tán nhìn thấy nam đông húc dùng hỏa kiếm mình cứ nghĩ đó là một kỹ năng cấp cao có lẽ chỉ là hắn ta quá mạnh. Còn kỹ năng hỏa kiếm này, không phải là kỹ năng cấp cao gì cả. Chỉ thấy thanh kiếm thường của Han Sung Jun và hỏa kiếm của tên giám mục kia chạm nhau. Chỉ trong một tích tắc, thanh hỏa kiếm đó đã vỡ vụn thành nhiều mảnh, Han Sung Jun lại được đà, biết ngay mà. Dù cố gắng đến đâu, kiếm khí của mình vẫn lụi tàn dần. Chỉ thấy từ vụ va chạm kiến thức đó, quanh đó đã ảnh hưởng đổ nát. Lê lên tiếng, kể cả ao ra của ngươi có mạnh cũng không thể hủy diệt thanh kiếm này đâu, những người duy nhất có khả năng làm chuyện đó, là kẻ có thể khống chế kể cả những thứ không thể nhìn thấy được. Han Sung Jun thâm trầm, ông ta yếu hơn mình nhưng lại dùng hỏa kiếm, việc này giống kiểu. Anh nặn ra một nụ cười trông ghê gớm và nguy hiểm, cứ phải thấy mấy đứa ngu được điểm kiểm tra cao hơn mình vậy, thật bực mình. Thanh kiếm trên tay của nam chính cũng là một sự thần bí, thứ không thể nhìn thấy được sao, thanh kiếm nó. Bằng mọi giá mình sẽ hủy diệt nó, nói rồi Han Sung Jun lao đến chuẩn bị một lượt tấn công nữa. Hai thanh kiếm lại chạm nhau một lần nữa, những vệt sáng xanh từ kiếm của Han Sung Jun và màu vàng hỏa kiếm của Lê Silian mình sẽ hủy diệt nó. Tên Lê Silian lên tiếng, chỉ những kẻ khống chế được thứ không thể nhìn thấy mới có thể tạo ra thanh kiếm chém xuyên qua tất cả mọi thứ. Mình sẽ chiến thắng được, Lê Silian lại nói đó là cách lưỡi kiếm này chứa đựng một thứ sức mạnh tuyệt đối, nó được sinh ra để chiến thắng. Han Sung Jun không hề đáp lại hắn ta, anh chỉ lặng lặng cất những suy nghĩ trong lòng, mình chắc chắn sẽ hủy diệt nó. Sau đó chỉ thấy những nhát kiếm được vung mạnh đến người của Lê Silian khiến máu bắn ra tung tóe trên má và trên bả vai hắn ta. Mình biết rồi, khác biệt giữa hỏa kiếm và kiếm khí, Cội nguồn của sức mạnh hỏa kiếm là ý chí của người sử dụng. Một ý chí đủ mạnh để có thể nhận thấy được một ngụm máu được phun mạnh xuống mặt đất. Lesliean lấy tay lau đi vết máu trên khóe miệng. Hắn ta mở to đôi mắt long lanh của mình. Kiếm khí của ngươi là nguyên bản, nó thiếu tính ổn định như của ta. Bởi hỏa kiếm của ta chỉ là mượn tay thần nghiệm chứng, nhưng ta nghĩ ngươi đã hoàn thành khảo nghiệm rồi. Ha ha. Han Sung Jun nghi hoặc tự hỏi bản thân, ông ta đang vui à? Ông ta còn để ý đến chiến chiến tích của mình hơn cả cái chết của bản thân. Có vẻ ông ta có mục đích nào đó dù là cùng tín hay đức tin rồi ông ta đưa tay ra phía trước run rẩy một cách yếu ớt nhanh thật ngay cả bản thân ta cũng cảm nhận được ngươi đã chứng minh được võ công của mình rồi ông ta thở từng hơi yếu ớt đầu hơi cúi về phía trước như đã kiệt sức cứ thế tiếng lên nhé cứ như vậy nam chính thấy tình trạng của ông ta thì cũng dứt khoát ra tay chém mạnh vào cổ của ông ta tôi sẽ giải thoát cho ông màn hình hiện lên thông báo bạn đã thu thập linh hồn của linh mục lê -Xilian. độ thông thạo đã tăng 14% quanh người anh lúc này lại tỏa ra những vầng hào quang đỏ sáng chói khi được nhận thêm linh khí từ vị giám mục thứ ba quyền năng độc nhất độ thông thạo của chiêu hồn giả đã đạt 100%. chiêu hồn giả c cộng quyền năng độc nhất chiêu hồn giả đã được thăng cấp chiêu hồn giả b anh han sung jun cũng có đôi phần ngạc nhiên leo lên danh b rồi không biết lần này có được kỹ năng mới nào đây màn hình hiện lên một dòng chữ dài hiệu ứng phụ 6. khi hấp thụ linh hồn của đối thủ mạnh hơn bạn có thể được phép lấy một quyền năng của đối phương anh suy tính trong lòng kỹ năng lấy đi quyền năng của người khác sao chiêu hồn giả chưa từng khiến mình thất vọng với lại mới danh b thôi mà đã tuyệt thế này rồi không biết lên danh a với danh s còn có thêm hiệu ứng gì nữa thông tin của anh được hiện lên trạng thái tên han sung jun cách đấu giả sức mạnh 86, sức bền 84, nhanh nhẹn 85, ma lực 79, chống chịu 81, đặc tính chiêu hồn thuật b quyền năng độc nhất tổng hợp kỹ năng quyền năng xem thêm kỹ năng xem thêm thông số của mình sắp thành hàng trăm rồi hồi còn làm học viên mình chưa từng nghĩ bản thân có thể đạt tới trình độ này bạn đã thu thập linh hồn của mục sư Johan, thông số của bạn sẽ luôn tăng lên. Bạn đã thu thập linh hồn của mục sư Jen, thông số của bạn sẽ luôn tăng lên. Bạn đã thu thập linh hồn của mục sư Lê Silian, thông số của bạn sẽ luôn tăng lên. Han Sung Jun ngồi đăm chiêu không nói gì cả. Màn hình lại hiển thị, sức mạnh tăng 8 điểm, nhanh nhẹn tăng 6 điểm, sức bền tăng 7 điểm, mana tăng 8 điểm, chống chịu tăng 8 điểm. Thu thập một trong số các kỹ năng của mục sư Lê Silian, bạn đã nhận được kỹ năng ý chí bất khuất A trừ, kỹ năng ý chí bất khuất A trừ. Độ thông thạo 27% mô tả biểu tượng của người không bỏ cuộc trước nghịch cảnh và luôn thử thách những điều bất khả thi. Hiệu ứng cơ bản, năng lực thể chất và độ tập trung sẽ tăng lên khi đối mặt với đối thủ mạnh hơn người dùng. Hiệu ứng phụ, khi kỹ năng được kích hoạt, việc tiếp thu kiến thức mới sẽ dễ dàng hơn và kỹ năng bảo hộ tinh thần sẽ được củng cố. Han Sung Jun mạnh mẽ tiến về hành lang dẫn đến cánh cổng tiếp theo, anh đẩy cửa thật mạnh. Bên trong căn phòng là sự lạnh lẽo im lặng đến lạ thường, anh thầm nghĩ, không có ai ở đây à? Bỗng có một tiếng nói vang lên, hử, ừ, chắc Cecilian đã chết rồi, điều này khiến cho nam chính giật mình một cậu nhóc tóc vàng khôi ngô gương mặt hứng hờ với cuồng thâm mắt thấy rõ cậu có thể đứng trên cao nhờ vào một đôi cánh trắng lớn như thiên thần không ngờ đấy quản trị viên thí thần kiếm sĩ cảnh báo bạn nên cẩn thận quản trị viên chiến binh thế giới sa ngã nói rằng đây là một đối thủ khó nhằn bạn không nên chủ quan quản trị viên bạch hạc kiếm sư nói rằng đối thủ này sử dụng kiếm khí thực thụ quản trị viên thiết huyết bạo vương bị ấn tượng bởi ao da mạnh mẽ của mục sư han sung run nhanh tay tung lên cao chiếc kiếm của anh liền xuất hiện anh chàng kia hạ cánh đáp đất vô cùng nhẹ nhàng ta đoán ngươi không muốn nói chuyện lắm nhỉ vậy ta bắt đầu luôn thôi vòng thí luyện thứ tư của người ta là mục sư huấn luyện cai gian ta sẽ bắt đầu nghiệm chứng thân thể ngươi theo quy luật nghiệm chứng phải nói là giọng nói của anh chàng này thật sự uy lực đến lạ thường màn hình lại hiện người sử dụng đã gặp phải một đối thủ mạnh hơn kỹ năng ý chí bất khuất đang được kích hoạt anh chàng nam chính suy nghĩ các mục sư trước không thể nào so bì với năng lượng của hắn anh chàng đưa tay nhận lấy một mảnh sáng kỳ lạ cứng cáp đẹp đẽ như pha lê sau đó cao gian dứt khoát đưa nó hướng về phía của hansung jun sau một cái búng tay thanh pha lê ánh sáng đó bay nhanh về phía han sung jun anh cũng nhanh chân nghiêng người sang một bên để tránh được đòn tấn công này nhưng anh không thể ngờ đến ngay sau đó thanh pha lê đã chuyển hướng phi lại về phía của mình ngay lập tức kích hoạt kỹ năng hỏa long nhãn chiêu thức khiến cho han sung jun có thể nhìn thấy mọi thức ở những góc độ khác nhau mà không di chuyển đầu anh đã linh hoạt hơn trong giao tranh sau đó anh xoay người ra sau tấn công vào thanh pha lê của cai gian kia anh sắc quắc mắt lên tia sáng đó phản chiếu lên chiếc gương và gây sát thương mình cần tấn công hắn trước khi những tia sáng đó tấn công Han Sung Jun nhanh tay tung ra chiêu thức từ chiếc kiếm của mình. Kai Gian cũng không vừa khi điều khiển đôi cánh của mình đối chọi lại với những đòn tấn công từ Han Sung Jun. Khi đôi cánh lớn được chuyển động tạo ra một lực vô cùng lớn đã thổi bay cả anh, khiến cho anh chỉ biết kêu lên a a khi ngã nhòi ra mặt đất. Sau đó Kai Gian vung chiếc kiếm sáng chói của mình vào người Han Sung Jun, đôi mắt anh vô cảm đến lạnh cả người. Han Sung Jun cũng rất nhanh lấy lại cân bằng và tung kiếm phản lại, anh thầm nghĩ, hỏa kiếm phải dùng tới rồi. Sau đó Kai Gian khi chém không thành thì lại bay lên vị trí thật cao, để lại Han Sung Jun đứng ở dưới ngước mặt lên nhìn. Nam chính thầm nghĩ, chắc rằng đó là phương thức bách chiến bách thắng của hắn. Hắn dùng tia sáng để tấn công từ xa, kể cả có ngăn chặn được đối thủ cũng sẽ bị những chiếc gương đặt ở khắp nơi phản chiếu từ những góc khuất làm cho bị thương. Hắn dùng đôi cánh đó để tạo lực gió từ phía trên phá vỡ thế cân bằng của đối thủ, sau đó phản công bằng hỏa kiếm. Sau đó Nam chính đã dùng chân trụ khuỵu xuống để đứng vững trên mặt đất, quả là một chiêu thức chết tiệt. Anh vừa đối chọi lại với tên mục sư Kai Gian kia vừa thầm suy nghĩ đối sách để phản công, nhưng rất khó để phá hủy những chiếc gương đó nếu những mảnh vỡ nhỏ phản chiếu tia sáng thì không thể nào chặn được toàn bộ chúng dù mình có thể nhận diện chúng bằng hỏa long nhãn quản trị viên bá chủ thanh thiên bắt đầu hoài nghi về độ khó của thí luyện tầng 11. quản trị viên mục sư sám hối bị sốc vì mục sư vòng huấn luyện quá thông thạo quản trị viên ác quỷ bóng đêm không biết bạn sẽ chết thế nào anh chàng han sung run cười nhẹ một cái như không cười mình sẽ chết theo cách nào sao Hùng các quản trị viên của mình tiếp đến những quản trị viên khác thật sự lại có những cảm xúc khác nhau quản trị viên thiết huyết bạo vương bực mình vì mục sư cố kéo dài thời gian quản trị viên Bạch Hạc kiếm sư háo hức xem phản ứng của bạn. Sau đó Han Sung Jun đã trưng diện bộ mặt cực kỳ nguy hiểm kèm theo kiếm pháp cao cường của mình, anh thầm nghĩ, đừng lo lắng vậy chứ. Kai Gian cũng đưa tay lên vung chiếc thanh pha lê sáng chói của mình, anh ta cất lời, lần này không dễ dàng đâu, ngươi cứ thử lấy nó xem. Sau đó có hai dòng sáng cùng đồng loạt hướng về phía của Kai Gian. Một loạt những tia sáng khác nhau được phản chiếu chằng chịt đến chói mắt, tất cả những tia sáng đều hướng đến Han Sung Jun. Một vụ nổ như bom nguyên tử đã được tạo ra, sức ảnh hưởng là không thể lường trước được màn hình lại thông báo đã nạp xong năng lượng khiến cho Cai Gian vô cùng bất ngờ. màn hình lại hiện kỹ năng khiên phản đòn chuẩn bị phản chiếu sát thương đã hấp thụ. Han Sung Jun đứng hiên ngang trong tầm ảnh hưởng của vụ nổ nhưng anh lại không hề bị thương gì cả. anh còn đưa tay dùng lá chắn ấn ký để ngăn chặn. sau đó Han Sung Jun khẳng khái nói một câu giải phóng. kỹ năng khiên phản đòn đang giải phóng toàn bộ sát thương hấp thụ cùng lúc. Han Sung Jun điều chỉnh phản chiếu lại những sát thương nhận được. những chiêu thức đó ngay lập tức phản pháo lên người của Cai Gian khiến cho anh ta bị thương đến phụt máu anh ta bất ngờ cũng phun ra một ngụm ở miệng anh ta cười cười vẻ không tin thứ gì đây ta không thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy người đã học ma thuật vì đau mà cai gian phải dừng lại khoảng 3 giây rồi mới nói tiếp chẳng lẽ ngươi được ban cho thánh quyền han sung jun nói ta không biết thánh quyền là gì hết ta hiểu rồi ngươi không trốn chạy cũng không thua trận ta tuyên bố ngươi đã hoàn thành toàn bộ quá trình thí luyện chứng minh thân thể trong cai gian lúc này vô cùng thảm hại anh ta bị đánh đến xuyên cả lồng ngực đôi mắt ánh lên sự tức giận sau đó cai gian ngã nhào xuống đất chỉ để lại một câu ngươi đã đặt tiêu chuẩn. Thông báo lại được gửi đến, bạn đã hấp thụ linh hồn của mục sư Kai Gian, độ thông thạo tăng 13 phần. Do linh hồn mạnh hơn người, đánh giá hấp thu quyền năng sẽ bắt đầu, đã hoàn thành đánh giá, hoàn thành đánh giá quyền năng của mục sư Kai Gian, lấy đi quyền năng của linh hồn. Quyền năng thánh lực C cộng sẽ được khắc vào tâm hồn của Han Sung Jun, anh nhìn vào hình bản đồ sao trước mặt mà suy nghĩ. Anh thoáng chút giật mình, thánh lực là thứ sức mạnh của mục sư ở đây đã dùng như mana. Mình có cảm nhận được năng lượng, nhưng không thể dịch chuyển nó, anh cất tiếng, thứ này khác với mana màn hình lại chia sẻ cảm xúc của quản trị viên quản trị viên bạch hạc kiếm sư nghi ngờ thánh lực ở bên trong đan điền trung tâm của bạn quản trị viên thiết huyết bạo vương bất ngờ không có thánh ấn nào trong thánh lực của bạn nam chính lại suy nghĩ thánh lực khủng đến thế à bạn đã thu thập linh hồn của mục sư cai gian thông số của bạn sẽ luôn tăng lên sức mạnh tăng 4 điểm nhanh nhẹn tăng 3 điểm sức bền tăng 3 điểm mana tăng 4 điểm chống chịu tăng 5 điểm sau đó một cánh cửa mở ra ánh sáng trói trang đã được chiếu vào một bà lão lên tiếng chào mừng kẻ cùng võ công Han Sung Jun nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt thì nghi hoặc, "Cùng võ công là sao? Nghĩa là gì thế?" Bà lão giải thích, "Không phải mục tiêu của ngươi là thắng và thắng thôi sao, để không ngừng trở nên mạnh hơn và một ngày nào đó biến thành kẻ quyền lực nhất." Nam chính suy nghĩ trong lòng, "Tôi muốn mạnh hơn thật, nhưng trở thành người quyền lực nhất sao? Như thế chẳng phải nói quá à?" Bà lão bước qua người cậu một cách vô cảm, "Ta không phóng đại lên dâu, đó chỉ là kết quả cuối cùng cho sự nỗ lực của ngươi thôi." Han Sung Jun giật mình quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu. Anh vung tay thật mạnh về hướng bà lão chợt anh thấy cụm và nặng nề ở trên đầu bà lão lên tiếng nhắc nhở đừng mất kiểm soát lúc này bà lão thần thần bí bí kia đã đứng trên đầu anh sau đó bà lão đã rất nhanh nhẹn nhảy xuống dưới đất mà không hề thi chuyển thí luyện này không chứng tỏ được năng lực thể chất của ngươi đâu mục đích của nó là chứng minh đức tin của ngươi han sung jun có tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được anh ấy chỉ biết tức giận vung kiếm chửi thầm chết tiệt anh yến răng chuyển động đó bất khả thi mà có phải bà ấy trú ngụ trong tâm thức của mình không những cánh tay từ bốn phương tám hướng vươn ra nó túm lấy chân tay của han sung jun sức lực cơ thể mình một đôi tay từ sau đầu anh vươn về trước mặt han sung jun lại không thể làm gì ư ừ, gương mặt già nua xấu xí với cái miệng mở lớn của bà lão ngày càng đến gần nam chính cơ thể anh bị bà lão một ngụm nuốt trọn bà lão nhắm mắt cảm nhận ừm um, cái vị này han sung jun giật mình tỉnh lại thì thấy mình vẫn đang đứng trong căn phòng lúc đầu xung quanh anh ngoại trừ bà lão thì cũng không còn thứ gì anh nghe thấy bà lão nói duyệt han sung jun nghi hoặc sao cơ duyệt ý bà là sao bà lão nói ngươi đã qua được thí luyện thứ năm bà đuổi người giờ ngươi đi được rồi sung run không hiểu sao lại bà lão giải thích thí luyện thứ năm mở đầu bằng siêu nhận thức nói cách khác chỉ những người nào có ý thức mạnh mẽ mới đủ khả năng để dõi thẳng vào nội tâm của mình ta đã cảm nhận được ý lực mạnh mẽ ở ngươi một ý chí kiên định sẽ băm vằm bất kỳ kẻ nào để có thể trở nên mạnh hơn bà lão vươn tay a à, ta vẫn nhớ cảm giác ấy thứ khao khát được mạnh hơn dẫu cho đổi lại ngươi phải giết có là ai đi nữa cái khao khát ẩn sâu tầng tầng lớp lớp bên trong ngươi bà bình thản nếu muốn giết bà lão này vậy hãy mau động thủ đi trước khi trở thành đèn cạn dầu ta cũng muốn được nhẹ nhàng về quy y nơi cửa Phật hô hô Han Sung Jun thẳng thường đáp không nụ cười trên mặt bà lão cứng lại bà hỏi tại sao Han Sung Jun đáp tôi đã qua được cửa rồi thì giết thêm mấy mạng người nữa làm gì điều hiển nhiên vậy mà bà cũng hỏi à bà lão thở dài hô đúng là không ngờ đấy bà dịch chuyển đến trước mặt Han Sung Jun biết vậy ta đã để ngươi trải qua toàn bộ quá trình thí luyện rồi Han Sung Jun cảnh giác nhấc kiếm lên bà lão chấn tĩnh để ta nhắc lại lần nữa ngươi đã qua cửa rồi và vỗ vai nam chính, tạm biệt nhé, chàng trai. Hy vọng ngươi sẽ xuân sẻ chứng tỏ được bản thân mình. Han Sung Jun ngẩng đầu nhìn về trước, hắc ám lan tràn dần bao phủ. Sắc tối dần dần thấm qua mặt gương, chẳng mấy chốc, tôi đã rơi vào khoảng không đen kịt giơ tay ra không thấy năm ngón. Có người ở bên tai anh cất giọng, "Xin chào." Han Sung Jun lập tức cắt ra một đường kiếm nhưng lại không trúng ai. Anh cảnh giác, "Lại nữa à?" Giọng nói kia đáp lại, "Phải, ngươi đoán đúng rồi đó, ngươi lại bước vào cõi thần thức một lần nữa rồi." Sung Jun nghiến răng tặc lưỡi, "Biết ngay mà, người kia nói với anh bà Hener đã cấp một hạt giống lên người ngươi nên ngươi mới có khả năng thâm nhập vào cõi thần thức cây nhỏ mọc lên sau gáy anh han sung jun vương tay ra sau gáy đồng thời nhớ lại cái vỗ vai của bà lão Henner, là tên của bà lão thầy cúng già ban nãy đó hả người kia xác nhận chính xác nhưng ngươi không cần phải lo quá đâu cơ thể ngươi bên ngoài đang được ta canh giữ hộ rồi han sung jun nhíu mày thế thì còn đang lo hơn đấy cô gái rút ra con dao rồi đặt nó lên ngay cổ của bản thể nam chính trời ơi sao lại phải gây gắt như vậy chứ ai lại đi ăn nói sỗ sàng thế với một quý cô bao giờ giờ ta có thể ngay lập tức chọc một lỗ trên họng ngươi nếu muốn đấy làm vậy có được không nhỉ han sung Jun im lặng một lúc rồi hỏi tôi có thể hỏi làm thế nào thì mới chứng minh được đức tin của mình được không cô gái cười quyến rũ xem ngươi kìa hỏi lịch sự quá dễ thương ghê ha ha được rồi vậy để ta giải thích cho hiện giờ ngươi đang ở trong cõi thần thức ngươi chỉ cần nhìn thẳng vào cõi nhận thức của mình là thí luyện thứ sáu sẽ kết thúc thôi han sung run chưa hiểu lắm cõi nhận thức của tôi ư ý cô là sao cô gái nhắc nhở nhận thức của một người sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi đức tin của người đó nhưng chuyện đó thì ngươi không cần lo cảm giác chỉ giống như ngươi nhắm mắt lại rồi rơi vào đêm đen thôi ha Sung run chốt lại vậy tức là nếu cảm nhận được bản chất trong cõi nhận thức nơi vốn không thể nhìn thấy gì là tôi sẽ qua cửa chứ gì cô gái trả lời chính xác được rồi vậy thì cô gái cất cao giọng nhân danh ireland với tư cách từ nữ thần thẩm tra ta tuyên bố thí luyện thứ sáu bắt đầu dưới chân han sung run biến thành mặt nước anh mất trọng lực chìm xuống đáy nước tiếng ục ục của bọt khí vang lên trong lúc cơ thể anh đang chìm cô gái nói bằng giọng du quến ngạc nhiên không cơn đau chân thực lắm phải không nào ngươi sẽ phải mau chóng tìm ra giải pháp còn nếu không ấy thì sẽ được trải nghiệm cảm giác chết chìm đó hệ thống thông báo kích hoạt đặc kỹ tâm tựa bàn thạch ánh sáng trên bản thể của han sung jun phát ra làm cô gái phải kinh ngạc ừ nhờ kỹ năng tâm tựa bàn thạch cấp c trừ nơi người dùng sẽ không bị mất bình tĩnh và những hạn chế đối với nhận thức cũng sẽ bị suy yếu han sung jun nhịn thở dưới nước cảm giác tốt hơn nhiều rồi miễn là không hoảng thì mình vẫn sẽ giữ hơi được với lại vừa mới nãy hình như có thứ gì đó xẹt qua đầu ngón tay mình thì phải giọng nói của cô gái lại vang lên ồ ngươi thực sự kiên định quá nhỉ ta không ngờ ngươi lại phản ứng lại bằng cách cử động thân thể trong khi tâm trí đang lạc trong cõi thần thức đâu cô ta chạm lên vết thương trên cổ mình bản năng tự vệ ngay cả khi đang bất tỉnh chỉ thấy một tay của thân xác đã thoát ra được trói buộc và dùng kiếm làm cô ta bị thương thật sự vô cùng có bản lĩnh mình sẽ giữ bí mật chuyện suýt chút nữa đã lỡ giết chết hắn han sung Dung vận động tay chân ồ rồi các giác quan cơ thể mình đang dần quay trở lại, dù có hơi chậm. Cô gái nghe thấy thế thì kinh sợ, gì cơ, đáng lẽ ở trong đó ngươi phải không cảm nhận được gì mới phải chứ? Chỉ mới 2 giờ mà ngươi đã tự cảm nhận được cơ thể của mình rồi sao? Bộ là quái vật hay gì? Han Sung run giật này, 2 giờ á, mình tưởng chỉ mới trôi qua một phút thôi chứ. Cô gái nhắc nhở, thời gian trong thế giới thực trôi nhanh hơn ở đấy rất nhiều, Han Sung run nhíu mày, gì cơ? Anh lo lắng, nguy hiểm quá, nhớ mà mình cứ kẹt trong này tới hết 7 ngày còn lại thì sẽ chết vì hình phạt thất bại thí luyện mất, phải cố tìm cách nhìn vào cõi nhận thức càng nhanh càng tốt ánh lửa trong mắt anh bùng lên giá mà ý thức cơ thể được phục hồi lại thông qua tâm tựa bàn thạch nhỉ vậy thì có thể mình cũng sẽ kích hoạt được nhiều kỹ năng khác hệ thống thông báo kích hoạt kỹ năng hỏa long nhãn khung cảnh xung quanh anh biến đổi nhìn thấy rồi anh ngơ ngác đây là xung quanh anh được bao phủ bởi những dòng nước màu đỏ một biển máu ư cô gái ôm đầu kinh hoàng không thể nào chuyện gì thế này sao tự dưng cõi thần thức vốn mờ ảo lại trở nên rõ rệt như vậy cô ta há hốc miệng khi thấy sang lưng cơ thể của nam chính xuất hiện thứ gì đó cô ta lùi lại sau ta có điều muốn hỏi ngươi có phải là con người không thế sao sau lưng lại mọc ra đôi cánh kỳ quặc gì kia bên trong nhận thức tâm trí của han sung dung kích hoạt đặc kỹ thiết dực anh bay vút lên cao thoát khỏi biển máu có nhận thức của bản thân mà mình thấy thông qua hỏa long nhãn tuy thực sự không rõ lắm nó tượng trưng cho điều gì nhưng nơi đây trông rất méo mó và đáng sợ anh đứng trong một vòng tròn kiếm trận han sung run nhìn thanh kiếm ở ngay bên cạnh mình anh vươn tay thanh kiếm được anh nắm chắc sức mạnh trong cơ thể của Han Sung Jun bùng phát, mặt đất dưới chân anh bị phá vỡ, tâm trí của anh quay trở lại cơ thể. Han Sung Jun thu lại thiết thực nghi hoặc hỏi, đống này là do tôi gây ra, cô gái vẫn còn kinh sợ, còn ai trồng khoai đất này? Một loạt các tin nhắn được gửi đến, quản trị viên Bạch Hạc kiếm sư vui mừng vì bạn đã tỉnh lại. Quản trị viên Thiết Huyết Vương thở ra một hơi nhẹ nhõm vì bạn đã tỉnh lại, quản trị viên chiến binh của thế giới sao ngã sốc vì bạn tỉnh lại nhanh hơn dự kiến. Han Sung Jun vỗ vỗ bụi trên quần áo, nhưng chỉ cần làm như vậy thôi là chứng tỏ được đức tin rồi à, sao tôi chả thấy liên quan gì lắm cô gái nói với anh chứng tỏ đức tin là con đường tự thừa nhận bản thân sung run tò mò thừa nhận bản thân ư cô gái giải thích con người thường không hiểu rõ niềm tin của chính mình họ thậm chí còn chẳng biết mình hay tin hay nghĩ về điều gì nữa mục đích của thí luyện này chính là để đối mặt với cõi thần thức được tạo ra từ quá trình suy nghĩ tin tưởng và hành động vượt qua quá khứ đen tối trở nên mạnh mẽ hơn mà không đánh mất bản ngã nhân đạo của chính con người mình đó là thứ ta đọc từ nội tâm của ngươi ngươi thấy sao khá là thẳng thắn nhỉ có điều đôi khi thành thực với mong muốn của bản thân lại là hướng đi đúng đắn đấy. Cánh cửa lớn được đẩy ra, ánh sáng từ bên kia tràn vào. Tạm biệt nhé, chàng thám hiểm ra. Hệ thống thông báo, bạn đã tới được thí luyện thứ bảy. Tích trên cao hỗn độn, có thứ gì đó giống như con mắt đang phát sáng. Han Sung Jun bị nó thu hút. Hệ thống nhắc nhở, vị thần thẩm tra đang dõi theo bạn. Thứ kia đích xác là một con mắt. Có người đã nói với anh, chưa từng có ai qua được thí luyện tầng thứ bảy đâu. Áp lực khủng bố đè ép xuống khiến San Sung Jun phải khuỵu gối vị thần thẩm tra đã nhận ra sự xuất hiện của người thách đấu Han Sung Jun. Cơ thể của nam chính không ngừng bị đè ép, "Ụ, sao càng lúc càng buồn ngủ thế này?" Ánh mắt anh lờ mờ, "Không, không đúng, đây là..." Cảm tưởng như mình vừa đụng vào một bản thể tối cao mà bản thân không thể cưỡng lại được, cơ thể mình từ bỏ việc sinh tồn. Việc hít thở đối với Han Sung Jun trở nên khó khăn, mình chỉ biết nhận lấy ánh mắt đó, thì ra đây chính là thần. Han Sung Jun cắn chặt răng, "Ta không cam chịu, nữa đâu?" Ký ức tưởng như bị phủ bụi xuất hiện, Han Sung Jun yếu đuối lực bất tòng tâm chỉ biết ôm đầu khóc. Han Sung Hun của hiện tại giơ cao thanh kiếm trong tay gầm lên, không bao giờ. Lòng bàn tay của anh bị đâm thủng, kỹ năng nhược huyết đã được kích hoạt, toàn bộ sát thương phải chịu khi dùng giảm 17%. Han Sung Jun điên cuồng, ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa, ta sẽ không bất lực nhìn người ta trả đạp mình nữa đâu. Lưỡi kiếm rút ra khỏi lòng bàn tay, mọi thử thách đều có cách để vượt qua. Han Sung Jun lấy lại ý thức, tháp thí luyện có lẽ đã được xây dựng nên như vậy. Mồ hôi chảy dọc trên gương mặt anh, không biết có chém được con mắt đó không anh phóng về phía con mắt nhưng dù cơ hội có mỏng manh dù tới gần hơn chỉ một cm mình cũng sẽ chém bằng được kiếm khí phóng ra mạnh mẽ cũng chỉ là thần thôi mà luôn kiếm khí một đường sông thẳng về con mắt nó vô dĩ đã đến được rất gần nhưng rồi lại tiêu tan Han sung run thở dốc a à, bực thật ý thức của mình sự can đảm của bạn đã gây ấn tượng với vị thần thẩm tra vị thần thẩm tra rất hài lòng khi lâu rồi mới gặp một người thách đấu có tinh thần lực vững vàng như vậy vị thần thẩm tra nhìn ra ánh mắt vô cùng tự tin của bạn và yêu cầu bạn chứng minh bản thân Han Sung Jun bất ngờ. Vị thần thẩm tra sẽ ghi nhớ sự hiện diện của người thách đấu Han Sung Jun, nam chính nghi hoặc, ừ. Vị thần thẩm tra thông báo cánh cổng thứ bảy đã mở ra, Han Sung Jun khụy người xuống, biến mất rồi. Mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt anh, vị thần thẩm tra, thứ như thần thánh thật sự tồn tại ư, một tấm gương xuất hiện. Nó chắn ngay trước mặt nam chính, đây là, hệ thống nhắc nhở, đã liên kết với bản thể tương lai của bạn và bắt đầu đồng bộ hóa. Ngón tay Han Sung Jun chạm đến tấm gương, một luồng sáng phát ra. Bắt đầu nghiệm chứng tâm trí, tỷ lệ đồng bộ hóa với bản thể của bạn trong gương đang dần tăng lên trong tấm gương xuất hiện cái miệng đang há to hút han sung jun vào trong đã tìm ra thí luyện khảo nghiệm thích hợp nhất với người thách thức han sung jun nghiệm chứng niềm tin của bạn sẽ không thay đổi ngay cả trong tương lai han sung jun bị vứt vào một căn phòng oa wow. anh nhìn thấy một người đang quỳ dưới đất lẩm bẩm đây là đâu han sung jun nhận ra là johan ở cổng số 1. johan đang khóc nức nở gương của tôi cái gương đầu mất rồi có ánh sáng chiếu rọi sau lưng sung jun anh giật mình quay đầu nhìn lại nơi này là Quang cảnh xung quanh anh thay đổi, giáng sinh là ở đại hạn sao? Anh lơ lửng trên không trung nhìn thấy người giống hệt mình phía dưới. Đây là mình của tương lai khi trước, sao mình quay lại được? Anh đi theo bản thân mình thì thấy hắn ta đang rạch một đường trên cánh tay. Sung Jun không hiểu, khoan, hắn định làm gì vậy? Tiếng la hét thất thanh từ người dân xung quanh vang vọng. Han Sung Jun dường như biết hắn định làm gì, tên điên này. Hệ thống thông báo, tỷ lệ đồng hóa giữa bạn và bản thể trong gương tăng mạnh 10%. Cơ thể Han Sung Jun cảm nhận được cơn đau ập đến. A, à, lồng ngực mình. Như sắp vỡ ra thành trăm mảnh vậy, cảm giác hỗn tạo kinh tởm đó. Tội lỗi, điên cuồng, thịnh nộ. Johan xuất hiện sau lưng anh, là ngươi phải không? Tên đã lấy mất gương của ta. Johan điên loạn tấn công Han Su Dung, a, à, sợi dây hắc ám quấn lấy nửa mặt anh để lộ ra một bên mắt. Ư, ừ, toàn bộ kỹ năng giao thoa với tâm trí của người thách thức Han Su Dung đã bị phong ấn. Nam chính rút kiếm chém bay nửa đầu của Johan. Đến chết hắn vẫn chấp niệm mà lẩm bẩm, Gương. Sung Jun chạm vào phần đầu đã bị quấn lấy của mình, "A, à, chết tiệt, trong lúc khảo nghiệm tâm trí việc bảo vệ tinh thần là tối quan trọng nếu tĩnh tâm đã bị phong ấn thì làm sao mình làm được đây tình cảnh bên dưới làm anh chú ý sức mạnh linh hồn không ngừng tụ vào lòng bàn tay của bản thể trong gương sớm biết thế này lúc nãy ta đã vượt giới hạn rồi hệ thống thông báo tỷ lệ đồng hóa giữa bạn và bản thể trong gương tăng mạnh 20%. con mắt han sung run chừng lớn do đả kích tinh thần quá lớn bạn đang rơi vào trạng thái khí biến bất thường han sung run phun ra ngụm máu lớn anh không hiểu làm thế nào tại sao anh nhìn bản thể trong gương liên tục thu thập sức mạnh linh hồn sao mình lại làm ra chuyện độc ác này chứ? đúng là mình bị ám ảnh bởi thứ được gọi là sức mạnh, nhưng mình không thể nào làm ra loại chuyện như thế được. Một loạt thông báo xuất hiện, bạn đang rơi vào trạng thái khí biến bất thường. Nếu như không xử lý khí biến, độ thông thạo kỹ năng mạch mana sẽ giảm nhiều nhất 10%. Độ thông thạo kỹ năng mạch mana giảm 0.3%, độ thông thạo kỹ năng mạch mana giảm 0.7%, độ thông thạo kỹ năng mạch mana giảm 0.4%. Han Sung Jun đau đớn. A, à, mạch mana của mình nóng quá. Một người đi qua trước mặt anh, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi. Anh hoang mang, thế giới võ lâm, người kia tay cầm song kiếm khí tức lạnh lẽo, mau gọi minh chủ liên minh võ lâm ra đây. Hắn hở hững, ít nhất ta sẽ tha mạng cho những người ở đây. Một người mặc y phục xám đi ra, gần đây có một tên điên gọi là Ma kiếm xuất hiện trong giới võ lâm, nhìn ngươi thế này, ta thấy cái tên đó dành cho ngươi là phải. Người đó chào hỏi, rất vui được gặp ngươi, ta chính là minh chủ võ lâm, Ly Diên Hoan, tên ngươi là. Ma kiếm không nói hai lời xông lên, Ly Diên Hoan cảnh giác rút kiếm, hai người lao vào đánh nhau. Người chết xuất hiện khắp nơi minh chủ võ lâm ly diên hoan bị thương nặng đang quỳ gối dưới đất ta bị lừa rồi ông ấy cam phẫn ngươi giết tất cả những người ngươi nói sẽ tha mạng ngươi không xấu hổ sao ma kiếm hở hững đáp không ánh mắt hắn tối tăm mấy tên nhát cái đó chỉ là tài nguyên chinh chiến của ta thôi thứ tài nguyên không khiến ta phải mệt mỏi hay bị thương chúng chỉ có giá trị đó thôi hắn ta nhẹ nhàng vung kiếm chém bay đầu minh chủ võ lâm tỷ lệ đồng hóa giữa bạn và bản thể trong gương tăng mạnh ba mươi han sung run nôn ra lượng lớn máu ừ. trong suốt khoảng thời gian địa điểm trong gương biến đổi sau khi các bản thể của tôi bị giết cả ngàn lần và ngày càng mạnh hơn kẻ bị chém bay đầu mới dây trước đã kịp để lại chăn chối ngươi sẽ bị nguyền rủa ta à, giáo hoàng của tất cả các vị thần az nguyên rủa mạng sống của ngươi đến chết mình từng giống như một con quái vật khoác lên mình một bộ dạng điên cuồng và chỉ chăm chăm trở nên mạnh hơn âm thanh yếu ớt cầu xin dừng lại ngay chẳng phải ngươi đã giết tất cả người của đức vua rồi sao xin hãy tha mạng cho đức vua một con quái vật điên chưa từng bất bại lại một kẻ nữa bị đánh bại không thể nào người xâm chiếm thứ nguyên võ lâm lại tới từ một thứ nguyên nhỏ bé thế này ư tỷ lệ đồng hóa giữa bạn và bản thể trong gương tăng mạnh 40%. cơn đau trong cơ thể khiến han sung run quần quại đôi mắt của bản thể trong gương đỏ rực tỷ lệ đồng hóa giữa bạn và bản thể trong gương tăng mạnh 50%. han sung run ôm đầu đau đớn nếu tỷ lệ đồng hóa không ngừng tăng lên cuối cùng lý trí của anh đang dần bị ăn mòn mà hợp nhất với tên cuồng sát trong gương đờ mờ cái cảm giác gì thế này sự thỏa mãn này không đuổi được đâu sấm xét trên trời đánh mạnh xuống bị cột thu lôi hấp thụ cánh cửa căn phòng bị một lực mạnh đạp cho biến dạng. Xe ung hun gầm lên, ngươi nghĩ mình có thể cứ thế rời đi sau khi làm những chuyện khủng khiếp như vậy ư? Ừ. Han Sung Jun. Lee Han Jeon giọng phát run, tại sao, tại sao anh lại làm vậy? Gương mặt cô đẫm nước mắt, lý do gì anh lại chọn cách giết người để trở nên mạnh hơn? Bản thể trong gương nhìn bọn họ, lý do, sao cô lại hỏi một câu vô nghĩa như vậy? Chun xe ốc bị hắn ta vứt xuống. Bản thể trong gương giống như một tên điên, tôi giết người là vì điều đó giúp ích cho sự tăng trưởng của tôi. Xe ung hun siết chặt cây búa tiến lên, ngươi cũng biết là ta có thể điều khiển sấm sét phải không? Anh ta hận đến nghiến răng, với thời tiết như thế này, tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết đi. Sức mạnh sấm sét từ cây búa được giải phóng, chết đi, tên ác độc nhà ngươi, bản thể trong gương giang tay. Phải, ngay cả tôi cũng không thể coi anh là một đối thủ dễ sơ được. Hắn cười biến thái, nhưng chỉ khi tôi còn là Han Sung Jun thôi. Đoạt mạng hắn bằng cách cắt đôi người, cơ thể của xe ung un bị bổ đôi. Máu tươi phun ra ngay trước mặt Lee Hazen, làm ơn. Cô gào lên, làm ơn, hãy tỉnh táo lại đi han sung jun han sung jun bước chân nặng nề thoát ra khỏi đám chất lỏng đặc sệt dưới chân a à, anh cố gắng tỉnh táo nếu phạm sai lầm thì mình sẽ bị nuốt chửng bởi tâm trí của tên này mới chỉ đồng bộ hóa 50% thôi mà đã khiến mình cảm thấy như tâm trí bị chia làm hai nửa rồi mình cần phải nhanh chóng tìm ra giải pháp trước khi quá trễ hệ thống không ngừng nhắc nhở sự đồng hóa của bạn và ảnh thể trong gương đã tăng lên 60%, độ thông thạo của kỹ năng mạch mana đã giảm xuống 0.1%, độ thông thạo của kỹ năng mạch mana đã giảm xuống độ thông thạo của kỹ năng mạch mana đã giảm xuống 0.2%, máu từ thất khiếu Han Sung Jun xối xả chảy ra. Anh cố gắng chống chọi lại biển máu trong châm trí của mình. Sự đồng hóa giữa bạn và ảnh thể trong gương đã tăng lên 70%, Han Sung Jun gần như bị nhấn chìm. Mình không thể cầm cự được lâu hơn nữa, cơn chấn động tinh thần này quá lớn, mình không thể phân biệt nổi đâu là nỗi đau, đâu là khoái lạc nữa. Anh lộ ra nụ cười hưng phấn, cảm giác tuyệt thật, he he. Cả người Han Sung Jun dần chìm xuống, cuối cùng bị nuốt trọn. Johan tóm lấy cổ Han Sung Jun, là ngươi, đã lấy đi chiếc gương của ta sao? Anh nhớ lại, à, trước đó, hệ thống giới thiệu, chiếc gương chứa đầy thánh lực của đại linh mục cấp C cộng, một chiếc gương ngày qua ngày được thấm nhuần thánh lực của đại linh mục Johan, có thể sử dụng thánh lực để tạo ra thánh thuẫn một lần, khi thánh thuẫn được kích hoạt, nhiễu loạn tinh tâm trí sẽ được giảm đi ở một mức độ nhất định, cánh tay cầm gương thánh của Han Sung Jun vươn mạnh ra khỏi biển máu. Chiếc gương chứa đầy thánh lực của đại linh mục Johan cấp C cộng đang được kích hoạt. Thánh thuẫn bảo vệ bạn và loại bỏ toàn bộ nhiễu loạn tâm trí ở một mức độ nhất định. Han Sung Jun đưa tay xé rách chói buộc trên đầu trạng thái bất thường hỗn loạn năng lượng đã được hủy bỏ cánh tay cầm kiếm chuẩn bị chém xuống của anh thể khựng lại một đôi bàn tay từ trên đỉnh đầy hắn vươn ra han sung run xé rách ảnh thể thoát ra ngoài anh gầm lên ta sẽ không để cho bản thân bị nuốt chửng đâu bạn đã hoàn thành thiết tâm thể lực tăng một điểm bạn đã chứng minh được rằng đức tin của bạn không thay đổi tấm gương vỡ tan kiểm tra tâm trí đã kết thúc han sung tròn mắt suốt bấy giờ mình đã ở đây à hệ thống hiển thị thông báo quản trị viên thiết huyết bạo vương cảm thấy an tâm vì khế ước giả vẫn ổn Quản trị viên Chiến binh từ thế giới sang Ngã cười lớn và nói rằng ngài ấy không ngờ bạn có thể vượt qua được. Quản trị viên Bạch Hạc kiếm sư vui mừng vì khế ước giả đã quay trở lại trạng thái bình thường, vị thần thẩm tra hài lòng với màn trình diễn của thách đấu giả Sung Jun. Vị thần thẩm tra muốn được gặp thách đấu giả Han Sung Jun, vị trí dưới chân Nam Chính nứt ra, vị thần thẩm tra đang cưỡng ép triệu hồi thách đấu giả Han Sung Jun đến với thần vực. Cơ thể của Nam Chính bị hút xuống, thần vực, cưỡng ép triệu hồi sao? Vị thần thẩm tra đã sử dụng thần lực lên tòa tháp thí luyện để có được thẩm quyền tạm thời các quản trị viên hiện không thể tiếp tục theo dõi thách đấu giả Han Sung Jun nữa. Tòa tháp thí luyện cho phép việc triệu hồi này miễn là Han Sung Jun được an toàn, đang tiến vào thần vực thẩm tra. Sung Jun kinh hãi thét to, "A, à, dưới chân anh là mặt biển êm dịu, trên đầu là mây trắng hờ hững trôi, không gian này rộng tít tắp không thấy điểm cuối, nơi này là." Một nguồn sáng chiếu rọi, thân thể của một người xuất hiện. Người đó lên tiếng, "Hùng, ngươi là ai? Sao ta lại cảm nhận được thần lực từ ngươi?" Han Sung Jun nhận ra, vị thần thẩm tra. Thần thẩm tra nhắc, "Ngươi không cần phải nhìn chằm chằm ta như thế, mà chắc hình dạng của ta trong mắt ngươi chỉ là một chùm ánh sáng rực rỡ mà thôi như nhìn trực diện ngươi như vậy ta càng cảm thấy kỳ lạ hơn phải chăng ngươi là một bản sao thần thánh được tòa tháp tạo ra sung run bắt được mấu chốt bản sao thần thánh anh đáp lại tôi không chắc ý ngài là gì thần nói bản sao thần thánh ta nghĩ các ngươi gọi là quản trị viên ta muốn hỏi là ngươi có phải đã nhận được thần lực thông qua một khế ước với tòa tháp hay không sung run trả lời tôi không phải là một quản trị viên mà chỉ là một thách đấu giả thôi thần công nhận phải ngươi quả thật khác với bản sao của thần thánh Thần lực mà ngươi sở hữu là của riêng ngươi. Dấu hỏi chấm xuất hiện bên cạnh Sung Jun. Thần thích thú. Tòa tháp đã trở nên thú vị hơn trong lúc ta vắng mặt rồi. Chắc hẳn họ đã nhận ra rằng họ không thể tạo nên những thứ chân thực bằng cách sử dụng các bản sao thần thánh được. Tạo ra một chân diện giả bằng cách sử dụng một tông đồ của bản sao thần thánh à? Ta hiểu rồi. Thách đấu giả Han Sung Jun. Ngươi không phải là một tồn tại bình thường. Nam chính sửng sốt. Cái gì? Ông ấy nói như thể mình đã làm được điều gì đó phi thường vậy. Nhưng tất cả những gì mình làm chỉ là giết Cai Gian và tình cờ nhận được thần lực thôi thần lực quan trọng đến thế sao? Thật bất ngờ, ngươi thật sự không biết câu trả lời khi mà bản thân ngươi đã trích xuất được thần lực sao? Ta cứ ngỡ rằng ngươi đã loại bỏ mọi dấu tích của thần vì ngươi đã biết chứ. Thàn kết luận, có vẻ như ngươi chẳng biết gì cả. Sung Jun đáp, tôi chỉ vô tình có được nó thôi. Thần rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Ngươi chỉ vô tình sao? Ngươi chỉ vô tình mà lại loại bỏ hoàn toàn vết tích của thần từ thần lực mà ta ban cho bề tôi của ta sao? Có lẽ ngươi không nhận ra, nhưng trích xuất thần lực của hai gian không phải trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Ta có thể cảm nhận được đây rõ ràng là một mối nhân quả sung Jun nghi hoặc nhưng quả sao thần khẳng định ta chắc chắn rằng tòa tháp thí luyện kỳ vọng rất cao vào ngươi han sung Jun mơ hồ tòa tháp thí luyện mà lại kỳ vọng rất cao vào thách đấu giả sao thần nhìn về không trung ta phạm sai lầm rồi có vẻ như ta không được phép cho ngươi biết điều đó tòa tháp tức giận rồi tạm biệt ở đây thôi ta sẽ dõi theo chặng đường phía trước của ngươi sung Jun gọi với theo tôi vẫn còn vài điều muốn hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai anh ôm đầu khuỵu xuống thần lực rồi nhân quả mà ngài nói đến thật là là thần trầm mặc một chút rồi nói có vẻ như ngươi đã nhìn quá sâu vào tương lai của ngươi khi ngươi nhìn vào hư không hư không cũng sẽ nhìn lại ngươi hư không luôn chờ đợi thời cơ để xâm nhập tâm trí của ngươi thần đưa ra lời khuyên đó là điều mà ngươi nên cảnh giác ngươi sẽ sớm quay về lại nơi ngươi đến sung run ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng của thần anh hô to chúng ta không thể nói chuyện lâu hơn sao âm thanh của thần dần xa xăm thật hổ thẹn nhưng cuộc nói chuyện phải kết thúc ở đây rồi ta không có lựa chọn dù là với vị thần nào thì tòa tháp vẫn là một tồn tại rất khó để thương lượng nếu hồi sau ngươi đến được ngôi đền thẩm tra ta sẽ có thể trả lời một vài câu hỏi của ngươi ta sẽ để lại cho ngươi một lời khuyên những tin những vị thần khác giờ họ đã coi ngươi là kẻ địch rồi âm thanh của hệ thống vang lên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tầng thứ 11, phần thưởng chiếc gương cũ của sự thẩm tra cấp s trừ sẽ được gửi vào tủ đồ của bạn bạn đã nhận được phần thưởng bảy mươi điểm bạn đã nhận được phần thưởng ba nghìn sb bạn đã nhận được phần thưởng bổ sung một nghìn năm sb đang chuyển tiếp đến phòng chờ ha sung run cất kiếm vào tủ đồ rồi chỉnh lại nút thắt cổ áo thần một tồn tại siêu việt đã nói với mình rằng việc hấp thụ thần lực của cai gian không phải là trùng hợp ngẫu nhiên mà là một mối nhân quả điều đó có nghĩa là tòa tháp muốn mình hấp thụ thần lực và biến nó thành của mình chắc chắn đó chính là nhân quả hơn nữa ngài ấy nói rằng tòa tháp kỳ vọng rất cao vào mình một thách đấu giả cứ cho là mọi việc đều do tòa tháp làm đi từ việc mình có thể ký khế ước với các quản trị viên cho đến việc mình có thể trích xuất thần lực của cai gian vậy mục đích sau cùng của tòa tháp là gì các quản trị viên bản sao của thần thánh thần lực tạo nên một chân diện giả đừng tin những vị thần khác. Sung Jun ủ rũ, mình chẳng hiểu gì ca, bực bội thật. Chỉ ít thì, dù cho các vị thần coi mình như kẻ thù, thì họ vẫn không thể làm được gì mình nhờ có tòa tháp. Hệ thống thông báo, hệ thống đang mở rộng, địa cầu đã được đăng ký trở thành một thứ nguyên leo tháp chính thức trong tòa tháp thử thách, nhờ vào lợi ích của việc đăng ký. Tính năng bảo vệ thứ nguyên xâm lấn sẽ được thêm vào, giờ đây các thách đấu giả từ các thứ nguyên khác sẽ nhận phải hình phạt khi đến địa cầu, nhờ vào lợi ích của việc đăng ký. Các thách đấu giả ngoài những người tiên phong ra sẽ được tăng thêm thu nhập, hiện giờ các quản trị viên có thể tiếp tục theo dõi thách đấu giả Han Sung Jun. Quản trị viên Thiết Huyết Bạo Vương an tâm vì lại được nhìn thấy bạn, quản trị viên Bạch Hạc Kiếm Sư sụt xịt mũi và nhìn quanh người bạn, Han Sung Jun nở một nụ cười với họ. Thần đã nói với anh, bản sao thần thánh, ta nghĩ rằng các ngươi gọi họ là quản trị viên. Bây giờ Han Sung Jun mới nhớ đến, các quản trị viên cũng là một loại thần. Anh hoàn mang, vậy mình có thể tin được họ không? Anh cắn chặt môi, không, thời điểm này mình không thể tin bất cứ ai. Khôn kiếp thật, bạn đã tiến vào thiết huyết giới thiết huyết vương thấy anh thì chạy lại han sung jun ngươi có bị thương ở đâu không han sung jun bất ngờ vung kiếm tấn công thiết huyết vương cô ấy khó hiểu gọi han sung jun nam chính lạnh giọng toàn bộ các quản trị viên các người đáy mắt anh không chút ánh sáng đều đang hợp tác với tòa tháp để lợi dụng ta phải không thiết huyết vương suy đoán có vẻ như cậu ấy vẫn đang bị ảnh hưởng bởi bài kiểm định tâm trí han sung jun tiếp tục xông lên tấn công thiết huyết vương cô ấy chỉ đành tránh né cậu ta tấn công mình sao cô gọi han sung jun tỉnh táo lại đi giờ ngươi đang không tỉnh táo đâu han sung Jun phóng ra châm máu các quản trị viên và tòa tháp có mối liên hệ gì đó đúng không để lợi dụng những thách đấu giả thiết huyết vương trượt trên tuyết nghe không hợp lý tí nào vậy nên cô chém đứt châm máu hãy kiểm soát cảm xúc của mình đi han sung Jun. han sung Jun giọng nói không vui sao cô cứ mãi bảo tôi kiểm soát cảm xúc từ nãy đến giờ thế anh cười dị hậu tôi đang vô cùng tỉnh táo mà thiết huyết vương trừng mắt đợi đã kiếm khí được chém mạnh ra nếu ngươi thực sự dồn hết sức mạnh của mình vào cú kiếm khí ầm ầm phá hủy mọi thứ trên đường nó đi qua một nửa ngôi nhà của thiết huyết vương đã bị thổi bay trên nền tuyết in hàn dấu vết thiết huyết vương tức giận gằn giọng ngươi thật sự muốn han sung jun bất ngờ khi thấy một thanh kiếm bật lên vô số thanh kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu anh như nhận được mệnh lệnh chúng đồng loạt cắm mạnh xuống han sung jun kho người muốn lướt đi thiết huyết vương biểu cảm không mấy thân thiện tóm lấy đầu anh ngươi định trốn đi đâu đấy han sung jun cảm thấy trời đất quay cuồng ừ đầu anh bị thiết huyết vương ấn mạnh xuống nền tuyết đám tuyết bị văng lên cao Cả gương mặt Han Sung Jun vùi trong tuyết, anh vung kiếm cắt dọc lên, Thiết Huyết Vương ngửa người ra sau tránh đi. Han Sung Jun bật người tránh những thanh kiếm cắm xuống, cánh tay anh cũng cong sang một bên tránh mấy thanh kiếm, nhưng hiển nhiên là không đủ để anh thoát khỏi vây bắt của Thiết Huyết Vương. Thời gian trôi dần đi, trong mắt Han Sung Jun đã lấy lại ánh sáng, "Tôi xin lỗi, giờ tôi mới tỉnh táo lại nên, anh đung đưa cơ thể bị trói toàn thân rồi treo ngược lên, làm ơn hãy cởi trói cho tôi với." Thiết Huyết Vương nhãn nhã ngồi trên ghế uống trà. Anh híp mắt, "Đương nhiên ta sẽ cởi trói." nhưng ta đang lo rằng lần tới khi ngươi đến đây, nhà của ta sẽ bốc hơi mất. Ha, tách trà được đặt xuống, ta nghĩ. Người mà ta đã thấy khi ngươi cho rằng mình đã tỉnh táo, thực chất là tàn tích của vực thẳm vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể ngươi, nó đã tạm thời thay đổi tính cách của ngươi. Dù ngươi có trở nên vận vẹo thì đó cũng là những thắc mắc và nghi vấn của ngươi hiện tại, sự nghi ngờ của ngươi dành cho các quản trị viên có lẽ cùng không hoàn toàn là giả. tiết Huyết Vương lấy ra thanh kiếm của mình, ta sẽ nói rõ nhé, không ai có thể đọc được ý của tòa tháp đâu, kể cả những quản trị viên cũng thế. Sung Jun hỏi, vậy tòa tháp mong đợi gì ở tôi thiết huyết vương nắm lấy thanh kiếm làm gì có chuyện cô chém ra một đường kiếm khí về han sung jun sợi dây thường treo anh lơ lửng bị cắt đứt thiết huyết vương tiếp tục câu chuyện theo những gì ta biết thì tòa tháp chưa bao giờ cho những thách đấu giả biết được ý định của mình sung jun đem từ trong nhà ra một cái ghế vậy nên việc tòa tháp mong đợi điều gì đó ở một thách đấu giả là hoàn toàn vô lý cô nhìn ra núi tuyết phía xa nhưng nhìn ngươi nghi ngờ thế thì chắc ngươi đã nghe được gì đó rồi đúng không han sung jun nhâm nhi tách trà nóng vị thần thẩm tra nói chuyện như thể tòa tháp đang mong muốn gì đó ở tôi thiết huyết vương híp mắt cô ấy thầm nghĩ vị thần thẩm tra vậy ra đó là lý do tại sao hắn nghi ngờ thiết huyết vương chống bàn đứng lên như những gì ta vừa nói ta cũng là một cấp dưới của tòa tháp sung run thất vọng đúng như mình nghĩ mình không biết được thêm gì về tòa tháp sao thiết huyết vương khi đi qua người sung run có tâm nhắc mừng là ngươi thích trà nó được làm từ nước tiểu của hắc long đấy nên uống hết đi hiếm lắm đó sung run mặt tái mét cả người cứng đờ toàn bộ nước trà từ trong miệng anh ảo ảo tràn ra anh lau miệng a à phải rồi vị thần thẩm tra cũng nói rằng các quản trị viên là những người có thể có được bản sao của thần thánh thông qua ký kết khế ước với tòa tháp Tiết huyết vương đặt đĩa bánh xuống bàn bản sao thần thánh cái đó thì bây giờ ta vẫn chưa thể nói với ngươi được nhưng nếu là ngươi thì dù có không muốn ngươi cũng sẽ biết thôi sắp rồi sung du nhìn cô ấy tôi vẫn còn một điều cuối cần hỏi thiết huyết vương đáp là gì cô nói cô có một điều ước tha thiết muốn thực hiện mà thiết huyết vương thoải mái đáp ừ. sung run kể Bạch Hạc kiếm sư nói một điều ước là quyền mà các tòa tháp sẽ ban cho những quản trị viên, và quản trị viên có thể hoàn thành những điều mình muốn thông qua những thách đấu giả đã ký khế ước đệ tử, Thiết Huyết Vương không quan tâm lắm. Vậy sao? Có vẻ như cái tên lỗ mãng đó đã kể cho ngươi nghe mọi thứ về những điều ước tha thiết rồi nhỉ? Sung Jun muốn biết, vậy thì tại sao lúc đó cô không kể cho tôi? Thiết Huyết Vương mấp máy môi, cái đó, cô đáp, là vì ta sợ. Sung Jun nghi hoặc, nghĩa là? Thiết Huyết Vương cắt ngang anh, ngươi đang đánh giá thấp bản thân đấy, ta đã thấy được ngươi ám ảnh về sự trưởng thành của mình đến thế nào. Vậy nên, vì sự trưởng thành của ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ lao vào những điều ước tha thiết như một con thiêu thân. Han Sung Jun trầm giọng, mặc dù tôi không thể phủ nhận chuyện đó, nhưng lý do tôi không thể làm gì khác ngoài làm vậy là vì tôi không có tài. Thiết huyết vương đầy mong đợi, ta không biết ngươi định nghĩa có tài là thế nào, nhưng sớm thôi, ngươi sẽ biết mình đã đánh giá thấp bản thân tới mức nào. Là vì, bài thí luyện tầng 12, Han Sung Jun trở lại phòng chờ tầng 11. Tài năng, thứ mà ngươi không thể thay đổi được, tài năng thiên bẩm, được chia ra thành ba loại năng khiếu trong thế giới thợ săn tiếp thu kỹ năng tăng chỉ số giác ngộ đặc tính chúng được gọi là ba món quà của thợ săn và mình sinh sinh ra không có bất kỳ cái nào trong số đó mình không thể thu được kỹ năng năng lực của mình không tăng lên và mình thậm chí còn không giác ngộ được một đặc tính sau khi gia nhập tòa tháp thí luyện rất nhiều thứ đã thay đổi nhưng sự thật thì không sự thật rằng một tên khốn không có tài năng không thể phát triển vì đặc tính của mình thiết huyết bạo vương đã nhầm lẫn về việc mình có tài năng rồi nếu mình có thứ gì như vậy thì mình đã trở thành một thợ săn nổi tiếng dù không tới tòa tháp. Tiết huyết vương nói với anh, nhưng sớm thôi, ngươi sẽ biết mình đã đánh giá thấp bản thân tới mức nào, là vì bài thí luyện ở tầng 12 là một cuộc chiến với chính bản thân ngươi. Bài thí luyện ở tầng 12 là một cuộc thí luyện nơi ngươi cần đánh nhau và giành chiến thắng với một bản sao của mình. Han Sung run thở dài, nghĩ mãi thì cũng đâu giải quyết được gì, anh mở ra bảng hệ thống. Bài thí luyện này là về việc nhìn nhận bản thân một cách khách quan, hãy cứ coi như đây là một cơ hội để cải thiện kỹ năng chiến đấu của mình đi. Anh lấy ra một lọ thuốc, thuốc tăng độ thành thạo kỹ năng cấp C cộng, một loại thuốc đặc biệt được tòa tháp sản xuất dành cho những người có tài năng về kỹ năng. Khi uống vào, độ thành thạo của một trong số những kỹ năng có thể ngẫu nhiên tăng lên 10%, sung Jun nghĩ, Sau khi đánh bại Nam Gung Húc, đây là một trong những phần thưởng mình được chính phủ Nhật trao tặng, thuốc tăng độ thành thạo kỹ năng. Catherine đã cho mình lọ của cô ấy nên mình có 3 lọ ở đây. Bạn đã uống thuốc tăng độ thành thạo kỹ năng cấp C cộng, xin hãy chọn một kỹ năng bạn muốn tăng, sung Jun chọn, khả năng vận dụng mana. Đã chọn xong, kỹ năng mình đã nhận được sai khi săn hắc ám bạo vương ở tầng 10, khả năng vận dụng mana, nó là nền tảng của tất cả những kỹ năng khác, vậy nên rất đáng để đầu tư. Hệ thống thông báo, kỹ năng vận dụng mana cấp A trừ đã tăng độ thành thạo lên 10%, kỹ năng điều khiển mana cấp A trừ đã tăng từ cấp B, kỹ năng điều khiển mana cấp A trừ đã tăng độ thành. Và cả phần thưởng mình lấy được ở tầng 11 nữa, tấm gương nghiệm chứng cũ cấp S trừ một tấm gương mà chỉ những thách đấu giả đã hoàn thành thí luyện do vị thần thẩm phán đưa ra mới có thể nhận được. Khi đưa ma thuật vào chiếc gương, hiệu ứng suy nghĩ còn lại độc quyền sẽ lần đầu tiên được kích hoạt trong khoảng một thời gian giới hạn kỹ năng hỏa long nhãn đã được kích hoạt bạn có thể nhận được những kỹ năng đã ăn sâu vào những suy nghĩ còn lại trong khoảng thời gian giới hạn tuy nhiên người dùng không được quyết định nhận được kỹ năng nào trong đó tất cả do may mắn hiện tại vị thần thẩm tra đã đặc biệt thay đổi một phần hiệu ứng dành cho thách đấu giả sung run nhìn ngẫm những suy nghĩ còn lại sao hiệu ứng độc quyền của chiếc gương nghiệm chứng cũ cấp s trừ đã được kích hoạt bóng dáng ảnh thế xuất hiện trong gương Xung run thầm nói đúng như mình nghĩ hiệu ứng độc quyền của chiếc gương nghiệm chứng cũ cấp S trừ đã được kích hoạt và bạn đã ngẫu nhiên thu được kỹ năng ăn sâu và tiềm thức của mình. Thừa kế kỹ năng tập trung chiến đấu cấp A cộng, hợp nhất kinh nghiệm chiến đấu trước kia vào kỹ năng tập trung chiến đấu cấp A cộng. Kinh nghiệm của kỹ năng tập trung chiến đấu cấp A cộng đã tăng lên 11%. Tập trung chiến đấu cấp A cộng, độ thành thạo 11%, mô tả, một sự tập trung cao độ giúp bạn chú tâm vào trận chiến của mình, hiệu ứng có thể tăng sự tập trung của bạn một cách ngẫu nhiên. Hiện tại bạn có thể tăng độ tập trung của mình lên nhiều nhất là 20 lần, nhưng nếu dùng quá nhiều thì sẽ cần đi kèm khả năng phục hồi tương ứng. Han Sung Jun hài lòng, không tệ. Hệ thống nhắc nhở, chủ đề của thí luyện hiện tại là vượt qua giới hạn, bài thí luyện tầng 12 bắt đầu. Còn 48 tiếng, điều kiện để hoàn thành thí luyện, giết bản sao của mình trong thời gian cho phép, điều kiện để thất bại thí luyện thách đấu giả chết hoặc hết giờ. Phần thưởng khi hoàn thành, vương miện cho tàn của hoàng đế cổ đại cấp A trừ, hình phạt khi thất bại, chết. Han Sung Jun bước đi trong hành lang rộng lớn. Phước lành của vị thần hắc ám đã phát hiện ra một kẻ đột nhập vào cung điện cổ xưa và tạo ra một hộ binh Xung Jun thấy một cơn gió hắc ám xuất hiện trước mắt anh, kẻ đột nhập đang nghĩ không biết họ biết về mình nhiều đến đâu. Vật phẩm áo đuôi tôm của bá tước Ma cà Rồng cấp A trừ đã được sao chép, xin hãy hạ gục bản thể khác của bạn mà vị thần hắc ám vừa tạo ra. Thiết Huyết Vương nhắc nhở, mức độ sao chép không chỉ dừng ở đó đâu, nó thậm chí còn sao chép cả kinh nghiệm của ngươi nữa. Xung Jun phân tích, hay nói cách khác, bản sao của mình đã biết hết tất cả những chiến thuật mình từng sử dụng và bản sao đó thậm chí còn sao chép cả tài năng của ngươi, ngươi sẽ bị nghiền nát nếu đánh giá thấp chính tài năng của mình phước lành của vị thần hắc ám đã phát hiện ra một kẻ đột nhập vào cung điện cổ xưa và tạo ra một hộ binh kẻ đột nhập đang nghĩ không biết họ biết về mình đến đâu vật phẩm áo đuôi tôm của bá tước ma cà rồng cấp a trừ đã được sao chép xin hãy hạ gục bản thể khác của bạn mà vị thần hắc ám vừa tạo ra sung run trong lòng kêu la thần hắc ám sao mình toàn dính vào mấy vị thần vậy anh nhìn hộ binh được tạo ra kia thầm cảm thán bản sao của mình hay đúng hơn là hàng nhái nhưng đúng là nhìn giống thật dựa vào lời khuyên của thiết huyết bạo vương và những gì mình nghe được khi sử dụng câu hỏi tối thiểu thì có vẻ hàng nhái này chỉ sao chép được một vật phẩm áo đuôi tông của bá tước ma cà rồng nó lựa chọn vật phẩm phòng ngự han sung run rút kiếm nếu nó có thể sao chép y chang thì đây là cơ hội tốt để tự đánh giá bản thân kỹ năng gia tốc tức thì được kích hoạt kỹ năng phong nhã như gió được kích hoạt tốc độ toàn bộ tăng lên 70%. điểm tích lũy sử dụng 7 trên bảy sung Jun phát động tấn công đến lúc xác nhận rồi tài năng của mình kỹ năng tập trung chiến đấu được kích hoạt độ tập trung của người chơi được nhân đôi han sung Jun có thể cảm nhận được sự thay đổi xung quanh bản thân cảm giác như thời gian xung quanh đang trôi chậm lại. Anh thích thú, thì ra đây là tập trung chiến đấu. Anh bật người tung ra cú chém từ trên không, sức mạnh kiếm ý sôi trào được kích hoạt. Tia sáng lóe lên, bản sao bị đẩy lui về sau. Trên tay hắn đã triệu hồi ra thiết huyết kiếm. Sung Jun không thấy bất ngờ lắm, chà, quá dễ đoán, và chiêu tiếp theo sẽ là khiên phản đòn. Anh phân tích, cách kết hợp thiết huyết kiếm và khiên phản đòn về cơ bản là sự lựa chọn duy nhất của bản sao. Nhưng rồi đôi mắt anh mở to, hửm, khiên phản đòn đang biến đổi hình dáng. Bản sao sử dụng song kiếm, hắn biến khiên phản đòn thành kiếm. Han Sung Jun nhất thời không thể nghĩ được gì. Song kiếm là thứ mà mình, bản thể, còn chưa bao giờ sử dụng trong thực chiến. Bởi vì biến đổi khiên phản đòn tốn rất nhiều mana và linh lực nên mình không dùng cách này. Anh mím môi, tại sao hắn lại sử dụng phương pháp bất lợi đó? Tất nhiên mình từng nghĩ đến thuật song kiếm, nhưng hắn sử dụng nó trong một trận thực chiến sống còn. Bản sao bật người lên cao với hai cây kiếm của hắn, điều hiện tại Han Sung Jun có thể nghĩ đến là không thể hiểu nổi. Anh nhắn hết mày lại hắn nghĩ cách này có hiệu quả ư nhưng rất nhanh bản sao đã cho anh biết có hiệu quả hay không hắn ta liên tiếp đánh lùi han sung jun nam chính hiển nhiên cũng nhận ra dù không quá rõ ràng nhưng mình đang là bên thua thiệt nếu chỉ so về kỹ năng bản sao đâm mạnh kiếm phản chấn han sung jun nghiêng người ra sau tránh đi thanh kiếm ngay trên đầu mình tại sao có khi nào anh suy đoán là ý chí bất khuất kỹ năng ý chí bất khuất cấp a trừ độ thành thạo 27%. miêu tả là biểu tượng của tinh thần không bao giờ từ bỏ luôn thử thách bản thân với những điều không thể hiệu ứng cơ bản khi bạn đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình thể lực và độ tập trung của bạn sẽ tăng vọt hiệu ứng chi tiết sau khi kích hoạt kỹ năng bạn sẽ tỉnh táo hơn và lớp bảo vệ tinh thần được tăng cường han sung jun vừa chiến đấu vừa suy nghĩ đối sách mình đang có lợi về số vật phẩm nên mình đã giúp hắn kích hoạt ý chí bất khuất thứ mình nhận được từ le silen giờ thể lực của hắn mạnh hơn mình và kỹ năng tập trung chiến đấu cấp a cộng độ thành thạo 11%, miêu tả khả năng tập trung siêu việt giúp bạn tập trung tối đa trong trận đấu hiệu ứng có thể ngẫu nhiên tăng độ tập trung của bạn hiện tạp bạn có thể tăng độ tập trung tối đa gấp 20 lần, nhưng nếu bạn sử dụng quá nhiều, tác dụng phụ tương ứng sẽ kèm theo. Nếu hắn tăng tập trung chiến đấu lên mức cao nhất, khiến chỉ số này hiện tại đang ở mức siêu việt, thì có thể giải thích được, nhưng vấn đề lớn hơn lúc này là kiếm thuật mà thứ bản sao này đang sử dụng. Bản sao chém ra một đường kiếm khí, dù nó được thể hiện qua song kiếm. Han Sung Jun dùng kiếm chặn lại kiếm khí, nhưng vì lực xung kích quá lớn nên bị hất bay về sau, anh có thể khẳng định, đây chắc chắn là kiếm chiêu của anh ta cơ thể Han Sung Jun đập mạnh vào tường đá làm bức tường phần lớn bị phá hủy. Anh ổn định lại cơ thể, không ghi ngờ gì nữa, Lam Long Thiên Kiếm. Đây là kiếm chiêu của Nam Gung Húc, mình chỉ chạm mặt với hắn ta một lần, nhưng mình còn nhớ rõ. Đôi mắt cùng tín ấy khiến mình hiểu lý di của lời nói ngạo mạn, coi thường tất cả của hắn ta. Không phụ thuộc vào kỹ năng hay năng lực đặc biệt, chỉ đơn giản thuần là kiếm thuật, nó khiến mình tự hỏi, liệu có đúng như Nam Gung Húc nói, kiếm thuật tận cùng có thể vượt qua mặt kỹ năng. Bởi vì kiếm thuật của Ban Gung Húc không dùng tới kỹ năng nào cả, nên mình tự cho là không thể học được kiếm kỹ đó. Thiết huyết bạo vương nói, nhưng sớm thôi, ngươi sẽ biết mình đã đánh giá thấp bản thân đến mức nào. bây giờ anh mới hiểu ra, vậy ra đây là tài năng mà thiết huyết bạo vương nhắc tới. hệ thống nhắc nhở, bạn đã gặp một đối thủ mạnh mà bạn khó có thể đối phó được. kỹ năng ý chí bất khuất được kích hoạt, bản sao phóng về phía anh. hệ thống vừa đánh giá mình đang ở thế bất lợi, kể cả khi mình vẫn có lợi thế về vật phẩm. sung jun cắn răng, thật sự là thế. bản sao từ trên không phát lực tấn công, han sung jun có thể dễ dàng nhận ra, hắn đang dần tiến bộ nhưng Han Sung Jun không phải là người dễ dàng từ bỏ chỉ vì chút khó khăn, kỹ năng tập trung chiến đấu được kích hoạt thêm, độ tập trung của người chơi tăng gấp 10 lần. Anh chém ra một đường kiếm ý đẩy lùi bản sao. Ngay sau đó chiêu kiếm ý cắt ngang của anh bị bản sao dễ dàng tránh đi, máu đổ bắn lên. Han Sung Jun trượt trên nền gạch về sau, ư, ừ, anh bị bản sao cắt ra miệng vết thương bên hông. Han Sung Jun hoài nghi nhận sinh, sao cái thứ đó cùng cấp với mình được chứ? Hắn ta rõ ràng là một con quái vật. Độ tập trung của người chơi tăng gấp 15 lần. Anh chớp mắt lướt về sau lưng bản sao kiếm ý chém mạnh từ trên xuống, sàn nhà cũng bị phá hủy. Kỹ năng thiết thực được kích hoạt, bay với tốc độ tối đa, đôi cánh mọc ra sau lưng Han Sung Jun. Độ tập trung của người chơi tăng gấp 17 lần, anh gầm lên, tóm được rồi, bản sao ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt hắn rõ ràng xuất hiện biểu cảm bất ngờ. Han Sung Jun dồn lực phát động kiếm ý, cánh tay của bản sao phồng to. Ngay khi Na Chính chuẩn bị chém xuống thì cánh tay của hắn nổ tung. Lượng lớn máu bắn ra khiến Sung Jun khựng lại đôi chút, a, à, tầm nhìn của mình. Anh chém mạnh vào khoảng đất trống, điều này khiến anh phần nào cáu gắt hắn tự cho nổ cánh tay để tẩu thoát phía sau đầu nam chính lóe lên ánh sáng sắc lạnh chính là bản sao đang chĩa thanh kiếm về phía nam chính từ mũi kiếm bắn ra đường năng lượng thẳng tắp tình thế rõ ràng han sung run không thể tránh được ừ anh mở to mắt mình sắp tiêu đời tia sáng xoáy mạnh làm máu bắn ra han sung run ngã ngửa về sau độ tập trung của người chơi tăng gấp 20 lần bạn đã tiến vào độ tập trung vượt giới hạn cơ thể đang đổ ra sau của nam chính nhanh như chớp xoay một vòng trong không trung rồi ổn định trên đất anh ôm lấy một bên mặt, đúng là như đếch. Trên mặt bản sao xuất hiện nghi hoặc, chắc đang nghĩ sao mà anh vẫn tránh được chiêu vừa rồi. Han Sung Jun cười lạnh, ha, suýt thì tèo. Anh dường như tức giận đến phát điên, tên khốn, may chỉ là một thứ hàng giỏm, mà dám nhờn với tao à. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã tiến vào trạng thái tập trung vượt giới hạn, tác dụng phụ, thần kinh của bạn đang bị ảnh hưởng. Kinh hãi, bản sao của Han Sung Jun lao nhanh như gió về phía bản thể. Hắn một chiêu đã có thể chĩa thẳng mũi kiếm về phía Sung Jun, anh bị tên hàng nhái này làm cho kinh hãi không kịp phản ứng. Han Sung Jun trong chớp mắt đã bị giáng cho một đòn ngã xuống đất. Một tiếng kêu lớn được tạo ra ngay sau cú đáp đất của Han Jun, bụi cát hòa lẫn với sỏi đá tạo ra một màn khói mù mịt. Bản sao Sung Hun bóp chặt thứ gì đó trong tay chuẩn bị ra đòn tiếp theo. Hắn chờ Sung Jun đứng dậy rồi ngay lập tức ném huyết khí về phía anh. Huyết khí lao qua anh đâm thẳng vào mấy cột đá phía sau. Sung Jun thấy vậy liền ngơ ngác không hiểu hắn ta đang định làm cái quái quỷ gì nữa. Đột nhiên tiếng nổ vang động cả tòa tháp, chỗ bị ném huyết khí ban nãy bây giờ đã vỡ tan tành. Hắn ta nhìn anh nhếch miệng cười nói, mùi vị thế nào một luồng sáng khổng lồ được tạo ra trên đỉnh tầng hai người một bản sao một bản thể đang chiến đấu vô cùng quyết liệt sung Jun lúc này cũng đã bị chảy sức nhưng không có gì đáng ngại thấy anh như vậy tên pha ke kia liền nhân nhó nói tên khốn ngươi cũng mạnh đấy chuyển cảnh đến chỗ thiết huyết vương cô đang ngồi trầm tư quan sát sự việc bên trong tòa tháp qua cánh cổng của mình thiết huyết vương đặt mạnh chén trà trên tay xuống bàn tức giận nói lại nữa sao cô đưa tay lên ôm đầu thở dài nói tiếp kỳ cục thật ta không được nhúng tay vào nhưng cũng không thể cứ đứng xem như thế này được đang trầm tư thì đột nhiên thiết huyết vương khẽ cười nhìn hệ thống gian xảo nói ta có chút lo lắng về phản ứng của tòa tháp hệ thống liền hiện lên thông báo đang liên lạc với người thách đấu han sung jun tin nhắn của quản trị viên tạm thời đã bị vô hiệu để ngăn chặn sự can thiệp thiết huyết vương đọc thông báo xong liền cười thích thú nói mong hãy tha thứ cho ta ta chỉ muốn tiết lộ chút manh mối cho hắn thôi các ngón tay cứ bất giác cử động khiến cho bản sao kinh ngạc đứng hình vài giây nó tự nắm lại rồi tự đấm vào mặt hắn han sung jun phía đối diện ngơ ngác không hiểu hắn ta đang làm trò gì bản sao sau khi bị đấm liền cười đau khổ nói a à, chết tiệt thật nguy hiểm đang giữa trận chiến mà sung jun cũng bị đau sau cú đấm ban nãy nên tức giận quát lớn đừng động vào thân xác này nữa và biết thân biết phận đi bàn tay không chịu nghe lời cứ đấm liên tục vào mặt nó làm anh phẫn nộ hét lên a à, nữa sao anh ngẩng mặt lên trời hét cứ tưởng mình đã xong chuyện với bản thể tương lai phiền phức kia sau thí luyện lần trước rồi bực mình quá đi bản sao liền tiếp lời anh ta chiến đấu vì ngươi sắp chết rồi vậy mà ngươi còn không chút biết ơn sung jun nhìn hắn đang đắc chí tức giận chửi tên khốn còn không mau rời khỏi cơ thể ta ngay hả? Khốn khiếp. Hắn ta điềm tĩnh đáp lời, "Ngươi vẫn chưa biết sao đồ ngu, quan sát cho kỹ tình hình đi, ngươi đã tu luyện rất lâu và thậm chí đã leo tới tầng thứ 12 của tòa tháp này, ngươi thậm chí không thể đối diện với bản thân." Tên khốn đáng thương, Han Sung Jun nghe mấy lời này thì vô cùng phẫn nộ, anh giơ nắm đấm lên lao về phía hắn quát, "Thì sao?" Hắn ta không hề lo lắng mà ngược lại vô cùng bình tĩnh đứng chờ Sung Jun. Khi anh gần tới nơi hàng nhái liền giơ hai ngón tay lên ra hiệu gì đó lập tức một hàng rào chắn chắn đã được tạo ra chắn ngang hai người họ nhìn bản thể bị nhốt lại hắn sung sướng khẽ cười rồi rời đi han sung run lúc này không thể giữ nổi bình tĩnh nữa anh tức giận vừa đấm vào thanh sắt vừa nói ngươi định đi đâu hả tới đây đầu khốn bản sao lạnh lùng đáp tên điên ta có lên dạy ngươi một thứ không nếu ngươi không bỏ cái thói ỉ lại vào kỹ năng của mình đi ngươi không thể sử dụng được kỹ thuật chân chính đâu biết chưa hả đồ ngu hắn ta vừa đi vừa thích thú nói ngươi nên an phận suốt quãng đời còn lại và quan sát thôi từ giờ tao sẽ kiểm soát thân xác của ngươi tên đáng thương Sung Jun thấy hắn dần biến mất tức giận gào thét trong vô vọng. Đột nhiên hai thanh kiếm được đưa tới chỗ anh. Sung Jun bất giác cầm lấy thanh kiếm, anh nắm chặt kiếm nở nụ cười thích thú nói, "Được ta hiểu có chuyện gì rồi, ta biết cảm giác ấy." Lúc này hệ thống bỗng xuất hiện nói, "Quản trị viên Thiết Huyết Bạo Vương đã gửi tới một vật phẩm." Sung Jun ngơ ngác đọc thông tin trên hệ thống. Chính phẩm Hắc Long B, một linh dược được tạo ra sau tinh luyện Hắc Long dịch, khi sử dụng tinh thần lực và đề kháng sẽ tăng cường, tâm trí được thông suốt. Sung Jun đứng trầm tư một lúc lâu không hiểu Thiết Huyết Vương muốn làm gì suy tư một hồi anh liền dùng sức kéo cong rào chắn ra ngoài bản thể đau đớn nhân nhó nhìn bàn tay mình đang bị bẻ cong hắn tức giận thò tay ra ngoài quát tên khốn này lại vậy rồi ngay lập tức bàn tay ấy đã bị han sung run lôi ra ngoài hai người họ cứ thế lại tiếp tục tranh đấu với nhau có một thứ dịch màu đỏ kỳ lạ dưới đất cứ bám lấy chân chỉ thấy sung run cố nhảy khỏi đó rồi hét lớn lên anh nhân nhó một hồi rồi thành công thoát ra ngoài bảo sao bị sức mạnh khổng lồ phía trước đẩy lùi lại phía sau hắn ta tròn mắt kinh hãi ngạc nhiên Hàn Sung Du do vận dụng sức mạnh quá lớn lên đã thổ huyết. Anh lạnh lùng nguyệt ngoạc lau vết máu trên miệng rồi cười lớn, ta đã trở lại rồi đây. Sung Jun thầm nghĩ, trong lúc một bản thể khác của ta đang chiến đấu, ta hoàn toàn có thể cảm nhận được. Cảm giác buông bỏ, sự dựa dẫm vào kỹ năng của ta. Nếu song trùng làm được thì ta cũng có thể, dứt luồng suy nghĩ Sung Jun liền nắm chặt thanh kiếm trên tay. Anh nhắm mắt lại để có thể tập trung toàn bộ sức lực chiến đấu, hệ thống lúc này cũng lập tức xuất hiện thông báo, độ tập trung của người chơi tăng gấp 20 lần. Sung Jun cắn chặt răng thầm nghĩ, những ý nghĩ dồn rập và cái tôi điên rồ của mình đang trỗi dậy mình người từng bị những suy nghĩ ban sơ đó làm loạn tâm trí cuối cùng cũng đã cảm nhận được sự khai sáng vào khoảnh khắc dường như kéo dài mãi mãi ấy bản sao bất ngờ lao tới chỗ sung run anh điềm tĩnh nghiêng người né đòn trong lòng suy tư mình không được lệ thuộc vào những kỹ năng mình đã thu thập được từ trước tới giờ nữa mình phải rũ sạch tất cả và thích nghi dứt lời anh liền nhảy lên đánh trả bản sao sung run vừa đánh vừa suy tư mặc kệ lẽ thường hệ thống hiện lên thông báo do giác ngộ độc lập độ thông thạo kiểm soát ma thuật a trừ đã tăng 10, buông bỏ sự cố chấp, bạn đã đạt thành tựu giác ngộ, thể lực của bạn tăng một. Sung Jun trừng mắt nhìn đối thủ nghĩ thầm và cuối cùng giải thoát bản thân khỏi tất cả những ảo ảnh này, suy nghĩ vừa dứt hệ thống lập tức hiện lên. Bạn đã đạt thành tựu xuất thần, mana của bạn tăng 4, người chơi đang đối mặt với kẻ thù hoàn toàn có thể đánh bại được, kỹ năng ý chí bất khuất đã bị vô hiệu. Khuôn mặt Han Sung Du lúc này nhìn vô cùng đáng sợ, đôi lông mày cau lại phía trên đôi mắt sắc như hai thanh kiếm. Bản sao thấy anh bất động liền hào hứng lao đến mà không hề hay biết Sung Jun đang nghĩ thầm, ta sẽ lật kèo từ đó. Ha Sung Jun vẻ mặt đầy quyết tâm đang lao lên đánh bản sao. Hai người họ một chín một mười chiến đấu vô cùng ác liệt. Sung Jun chém một nhát dứt khoát rồi khẽ cười thầm nghĩ, để có được kiếm kỹ như của Nam Gong Húc ở trình độ này, làm mình có cảm giác khá khác lạ, nó như một kiếm giả thực thụ vậy. Sung Dun thân thủ dứt khoát chém nhát nào chí mạng nhát ấy. Anh chừng mắt nhìn bảo sao đang né tránh suy nghĩ, tốc độ nhanh nhất có thể đạt được qua việc sử dụng phong nhã như gió và gia tốc tức thì. Bàn chân Trần bỗng kiễng lên lấy đà, Sung Sun nhanh nhẹn cúi người tăng tốc anh lạnh lùng giáng hai nhát dứt khoát lên người đối thủ bản sao lơ lửng trên không trung đau đớn gào thét han sung run nhẹ nhàng tiếp đất rồi khẽ cười tỏ ý hài lòng đột nhiên anh cảm nhận được điều gì đó đang lao tới bản sao cùng với song kiếm trên tay đang lao tới nhanh như gió sung Jun vừa tiếp chiêu vừa nghĩ thầm đối đầu với bản sao thế này mọi chuyện càng lúc càng trở nên sáng tỏ giờ thì mình đang nhìn nhận hắn ta dưới góc độ quan sát khi hắn thi triển kỹ năng của hắn khi đó mình mới dần dà nhận ra được chính căn nguyên của các kỹ năng ấy sung Jun ngộ ra vấn đề liền nở nụ cười mãn nguyện còn chưa kể đến khi giao đấu ở tốc độ cực lớn thế này sung jun thích thú chém một nhát về phía bản sao hắn ta không kém cạnh ngay lập tức đã có thể chống đỡ anh nhìn bản sao đang quyết liệt lao đến nghĩ thầm thêm nữa anh điềm tĩnh né đòn mình đang dần dần hoàn thiện căn nguyên này mình còn có thể cảm nhận được mọi động tác thừa có thể lược bỏ trong kiếm kỹ của bản sao tên này hắn không hoàn toàn thi triển được ra hết kiếm kỹ thực sự của nam gông húc vì trình độ có hạn hắn chỉ chú trọng hơn vào việc bắt chước hành động của nam gông húc mà thôi hệ thống lúc này hiện lên nói đặc kỹ thiết huyết kiếm đã được kích hoạt một thanh kiếm đỏ lập tức xuất hiện Han Sung Jun nghĩ thầm, khi chuyện đó xảy ra, bất tín ý sẽ có thể làm yếu đi hỏa đặc tính của kiếm khí từ đó mình có thể chém được qua bất cứ thứ gì. Anh nắm chặt thiết huyết kiếm suy tư, trong trường này, mình như đang luyện tập với kiếm kỹ của Nam Gông Húc vậy, mình còn cần phải tập trung hơn vào việc tăng cường kỹ năng hỏa kiếm. Rút luồng suy tư Sung Jun lập tức vào thế chuẩn bị chiến đấu. Một bản thể một bản sao không ai chịu nhường ai. Rằng co một lúc hàng nhái đã bị Sung Jun chém một nhát sâu hoắm vào cánh tay phải. Hệ thống lúc này thông báo rằng, kỹ năng thuyết chân chảo tầm giả đã được kích hoạt. Sung Jun nghiêm nghị đưa tay ra phía trước, huyết khí từ vết thương trên người bản sao lập tức bị anh thu lại. Bản sao ngơ ngác bất lực nhìn huyết khí cứ thế rơi vào tay Sung Jun. Một lượng lớn huyết khí cứ thế mất đi, một tiếng nổ bùng phát ra. Bản sao lảo đảo không đứng vững được nữa, đột nhiên lúc này xuất hiện một luồng sáng khổng lồ. Bản sao đang gấp gáp tạo khiên chắn đòn cho mình, hắn ta nhân nhó chừng mắt nhìn Sung Jun. Trên vai Sung Jun lúc này cũng có một vết thương y hệt, anh hít một hơi thật sâu rồi lại đăm chiêu suy tính điều gì đó hắn ta đã phản lại đòn đó bằng cách ngay lập tức xoay cái khiên đó thành hình tròn sao dứt lời anh liền như nghị lao lên phía trước han sung Jun dùng hai thanh kiếm tạo thành những vệt tròn cực lớn bản sao cũng lập tức tạo một vòng tròn hai vòng tròn trà sát vào nhau không cái nào mạnh hơn cái nào sung Jun thấy vậy liền kinh ngạc thốt lên cái quái gì thế này cái sự hung hãn và mạnh bạo trong kiếm kỹ của hắn mà vừa rồi vẫn còn hiện hữu lại được ngột đổi sang một dạng kiếm chiêu mềm mại mà mọi đường kiếm đều thuận theo dòng chảy của khí anh nắm chặt thanh kiếm trên tay không phục nghĩ thầm Nhu kiếm là một kỹ năng khác mà Nam Gông Húc đã từng để lộ. Tên này có thể bắt trước đến mức này sao? Thật sự luôn đấy, mình hiểu rằng đó là tài năng của mình, cơ mà vẫn phiền phức thật. Sung Jun vừa thi triển tuyệt chiêu khác vừa nghĩ thầm, mình đoán là sẽ chẳng thể chiến thắng mà không phải dấn thân vào mạo hiểm rồi. Hệ thống hiện lên thông báo, kỹ năng khiên phản đòn đã được kích hoạt. Bản sao trừng mắt nhìn Sung Jun không nói, thấy vậy anh liền nhếch miệng khẽ cười khiêu khích, sao ngươi bất ngờ vậy? Ngươi làm được gì thì ta cũng làm được cơ mà. Bản sao chột dạ liền lao đến đánh Sung Jun hai người họ lại tiếp tục cuộc chiến của mình. Người đánh qua kẻ đánh lại đánh đến lúc trời đã dần về khuya. Sung Jun quan sát bản sao của mình thầm nghĩ, quả nhiên như mình nghĩ kiếm kỹ của tên bản sao này chỉ được cái bề ngoài, nếu là vậy, có chút mạo hiểm thì sao nhỉ? Sung Jun lập tức nhảy lên đá hắn ta một chưởng ngay giữa ngực. Tên bảo sao dính chưởng liền ngã nhào xuống đất. Không dừng lại ở đó anh còn tặng hắn thêm một nhát của huyết kiếm. Sung Jun lạnh lùng thầm nghĩ, hắn ta đã hứng chọn chiêu đó với huyết kiếm cường hóa nhưng sát thương đã bị chuyển hóa bởi khiên phản đòn điều này có nghĩa rằng mình cần thực hiện lại chiêu thức khác hoặc là nó chỉ là do mình nghĩ vậy thôi tất nhiên khiên phản đòn nó sẽ vỡ nát nếu nó nhận đòn tấn công đó ngay chính tâm thanh kiếm trên tay bản sao lúc này đã bị sung run chém gãy đôi anh ném thanh kiếm sang một bên rồi nghĩ thầm và bản sao à nếu người là ta vậy giờ khi năng lượng được giải phóng từ phản phệ gươm được tung ra đòn tấn công chết người của ta đã chuẩn bị sẵn sàng vậy thì ngươi sẽ nghĩ đó là một cơ hội sung run lao nhanh về phía tên hàng nhái anh dùng toàn lực giáng một nhát thật mạnh vào hắn sung run khẽ cười hưng phấn mình đang ở trạng thái mạnh nhất đúng là mạnh đến điên luôn đấy nhỉ bản sao lúc này đã không còn khả năng chống trả hắn bị đánh bay về phía sau ngã nhào xuống đất sung run chống tay quỳ trên đất quan sát bản sao của mình thấy hắn chuẩn bị bỏ chạy anh liền nhảy lên dùng chiêu tóm lại đôi mắt xanh cau lại sắc như thanh kiếm nhìn bản sao nghĩ thầm bắt được rồi nhé thanh huyết kiếm từ sau bỗng đâm xuyên người bản sao hắn đau đớn ngã quỵ trên đất không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn huyết kiếm sung run suy tư thanh huyết kiếm mà mình đã loại bỏ được cùng với sự mất kiên nhẫn của tên này lợi dụng hai thứ đó thực sự có hiệu quả thì mình sẽ giành chiến thắng dứt luồng suy tư anh lập tức cầm kiếm lao tới chỗ bản sao từ phía sau giờ thì vào phần hạ màn nào bản sao sau một lúc thẫn thờ đã kịp định thần lại hắn phẫn nộ đứng lên gầm gừ trông vô cùng đáng sợ cảnh tượng trước mắt đã khiến sung run phải tròn mắt ngạc nhiên thốt lên ô nhìn bản sao khổng lồ trước mắt đang giận dữ gào thét anh thầm nghĩ cái quái gì đang xảy ra thế này bản sao bây giờ như một con quỷ khổng lồ bị bỏ đói lâu năm đang săn mồi hắn nhằm chỗ sung run mà điên cuồng lao tới không biết bản sao dùng chưa gì chỉ thấy hắn nghiến răng gừ lên một tiếng ngón tay đã lìa bàn tay bốn ngón tay dài nhọn hoác gió giết đuổi theo sung jun đang chạy trốn sung jun thấy vậy có đôi phần kinh hãi thầm nghĩ con quái gì nữa đây kể cả cách tấn công cũng thay đổi khó rồi đây một tiếng nổ lớn phát ra khiến cả một vùng đất đá lớn vỡ tan tành sung jun cầm thanh kiếm trên tay dừng lại dứt khoát chém một đường vào đôi tay ma quái kia anh ngơ ngác khi bàn tay đã nhanh chóng lùi lại mà không hề bị hề hấn chút nào đột nhiên một luồng sáng lớn lóe lên che mất tầm nhìn trước mắt bản sao thích thú ngồi gắn lại bàn tay vào cánh tay của mình tay còn lại không quên dùng lực tấn công sung run sung run nhỏ bé đứng phía dưới đang ra sức dùng khiên chống trả một lúc sau anh cầm huyết kiếm trên tay thở dài nghĩ may mà khiên phản đòn vừa hết thời gian hồi chiêu ánh mắt anh bỗng nghiêm nghị nhìn bảo sao khiêu khích làm gì đấy đến đây với anh này bản sao nghe vậy liền điên cuồng lao đến vừa tới nơi nó liền ra sức đạp chân về phía sung run khiến anh mếu máo nghĩ thầm con quái khốn khiếp nó mất trí rồi bùng nổ thân thể gương mặt anh bỗng thoáng kinh hãi đòn này có thể gây bất ngờ khi chiến đấu tầm gần cận chiến tuy nhiên nếu ngươi cứ phát điên như thế ngươi sẽ mất đi lượng lớn sức lực vì nhược huyết mà thôi nhìn đôi chân đang rợ rã bước đi của bản sao sung jun suy tư nghĩ thầm và ngay khi sức lực hết đòn tấn công sẽ dừng lại không để tụt mất thời cơ sung jun lập tức lao đến chém một nhát vào tay bản sao cánh tay liền lìa khỏi cơ thể không việc gì phải kéo dài trận đấu thêm nữa kết thúc thôi dứt lời sung jun liên tiếp tung đòn tấn công nhưng tất cả đều bị bản sao tránh được anh tức giận nói cái quái gì rồi gấp gáp đuổi theo tên hàng nhái kia lúc này cảnh tượng trước mắt đã làm cho sung jun kinh ngạc đứng bất động một luồng huyết khí cực lớn được bản sao lấy ra. Nó gầm gừ tạo huyết khí thành một hình lốc xoáy khổng lồ, rồi nhắm thẳng Sung Jun mà tấn công. Sung Jun nhanh chóng dùng khiên phản đòn che chắn bớt sức mạnh kỳ quái kia. Anh nhân nhó nghĩ, con quái chết tiệt cái sức mạnh vừa rồi là gì thế, mà nhờ có người. Hệ thống bỗng hiện lên thông báo, hồi chưa hoàn tất. Kỹ năng khiên phản đòn đã sẵn sàng phản lại sát thương đã hấp thu, Sung Jun vừa tạo tạo một nguồn sức mạnh mới vừa nghĩ, năng lượng khiên phản đòn hấp thụ đã hoàn toàn cường hóa xong. Ánh mắt anh lạnh lùng nói, chết đi, Sức mạnh ban nãy lập tức rời khỏi tay Sung Jun bay lơ lửng. Anh lùi lại dùng huyết kiếm như một cây gậy đánh quả cầu sức mạnh kia về phía Bản Sao, Bản Sao bị quả cầu đánh trúng mặt bất giác ngã ngửa về sau. Sung Jun nhìn hắn dứt khoát hô lớn, "Giải phóng!" Hệ thống lập tức hiện lên thông báo, "Kỹ năng khiên phản đòn đã giải phóng toàn bộ sát thương đã hấp thu một." Một luồng sáng khổng lồ xuất hiện chiếu sáng cả thành phố. Bản Sao lúc này đã bị Sung Jun đánh cho bay đầu, hệ thống hiện lên một loạt các thông báo, "Chúc mừng bạn đã hoàn thành tầng 12 của tháp thí luyện." vương miện cho tàn của hoàng đế cổ đại a trừ đã được đưa vào túi đồ như là phần thưởng thành tích của bạn bạn đã nhận được 80.000 điểm như là phần thưởng cho thành tích bạn đã nhận được 3.500 sb như là phần thưởng cho thành tích bạn đã nhận được kỹ năng hấp hồi b trừ như là phần thưởng thêm làm ơn di chuyển đến phòng chờ thành thạo của kỹ năng khiên phản đòn b đã đạt 100%, hạng của kỹ năng khiên phản đòn đã tăng kỹ năng tập trung chiến đấu đã tắt tập trung chiến đấu đã quá giới hạn sử dụng cần hồi lại thông báo vừa dứt han sung jun liền cảm thấy có gì đó không ổn chưa kịp suy tư thì anh đã bị thổ huyết huyết khí cứ thế loang đầy trên mặt đất hệ thống hiện lên kỹ năng nhược huyết đã được kích hoạt anh đưa tay lau vết máu thầm nghĩ nhược huyết nó có thể chữa được hiệu ứng bất lợi gây ra bởi tập trung chiến đấu nếu không có kỹ năng gian lận như nhược huyết mình không thể tới được đây tới khi nào mình mới có thể leo tháp mà không mất nhiều sức như này đây mà điều đó từ đầu có thể không chứ nhìn bản sao đang bị hút huyết khí anh trầm tư nghĩ thầm linh hồn của mình hơi khác so với thú vị đấy hệ thống bỗng hiện lên thông báo tin nhắn từ quản trị viên thứ đã bị hạn chế để ngăn giúp đỡ và giao tiếp đã hoạt bị vô hiệu hóa thấy thông báo sung run liền ngương ngác quản trị viên thiết huyết bạo vương đã phàn nàn về hình phạt nhận được chỉ vì cho khế ước giả một tách trả quản trị viên thiết huyết bạo vương đã nói bạn tốt nhất nên đối xử tốt với cô ấy trong tương lai anh liền đáp à chắc rồi gương mặt anh nghiêm nghị nói thêm cảm ơn cô lòng sung run thầm nghĩ mình đã vô tình biết được thêm một thông tin hệ thống tiếp tục thông báo rằng quản trị viên thiết huyết bạo vương đã gửi một vật phẩm vật phẩm của hắc long b một dược phẩm tạo ra từ máu của hắc long sau khi sử dụng sức mạnh tinh thần và kháng tính sẽ tăng và tâm trí sẽ được khai sáng sung run nhận ra nếu quản trị viên can thiệp quá sâu với khế ước giả họ sẽ bị trừng phạt. Tất cả tin nhắn bị hạn chế của quản trị viên đến nay sẽ được hiện lên, quản trị viên kỵ sĩ lang thang vô chủ đã kinh ngạc trước tài năng của bạn. Quản trị viên huyết tộc bạo vương tả thủ tò mò không biết con quái vật như bạn đến từ đâu. Quản trị viên sát long nhân sinh sau ngàn năm đã sợ hãi trước độ khó của tầng 12 và khả năng của bạn để vượt qua nó, và thêm rất nhiều tin nhắn từ quản trị viên gửi tới sung dung. Anh tròn mắt ngạc nhiên trước vô số tin nhắn của các quản trị viên, tất cả quản trị viên đều đang quan sát mình một số kinh ngạc trước tài năng của mình cũng như độ khó của tầng này, nói mình là một con quái vật, anh đọc tiếp những thông báo phía dưới. Quản trị viên anh hùng chết 7 lần nhìn bạn với biểu hiện kiệt sức hỏi rằng một con quái vật như bạn cũng có thể xuất hiện ở tầng 12 sao? Quản trị viên sát vương đã hỏi có thật sự bạn là người đã thách thức tầng 10 thai không? Quản trị viên quân binh thế giới suy tàn đã nói sự phát triển của bạn quá khủng khiếp và thân vãn rằng sẽ khó mà ngạc nhiên được nữa, sung run thầm nghĩ, trong khi một số khác nghi ngờ có phải mình thật sự là người thách thức tầng 12 hay không. Quản trị viên nô lệ thánh kỵ sĩ duy nhất đã để mắt đến bạn quản trị viên hậu duệ suy sụp của huyết quỷ thần giáo nhìn chân chân vào bạn quản trị viên kẻ tìm kiếm thần tính mong đợi rất nhiều vào bạn Xung run có đôi chút khó chịu thẩm nghĩ. quản trị viên những người thích nói gì tùy ý và biến mất ngay khi mất hứng thú đang gửi mình những tin nhắn mà không có lý do nào sao sao mọi người lại hành động như vậy tại sao anh cao mày nghiêm nghị suy tư trong tất cả mọi người tại sao lại là mình một người đã ký khế ước sao họ lại cố gây ấn tượng với mình chứ có lẽ nào quản trị viên giờ đã có hệ thống mở rộng và có thể gửi yêu cầu tới mình sao thái độ của họ đến mình đang dần chứng minh những suy đoán của mình là đúng. Nghĩ đến đây anh liền nhe răng cười thích thú, điều này. Nghĩ về nó thì nếu hệ thống mở rộng sau này, nó sẽ có lợi cho những quản trị viên chưa có khế ước giả ký kết với mình. Dứt luồng suy tư sung run đứng hiên ngang rõng rạc nói lớn, các ngài nghĩ cứ ném một đống tin nhắn vào tôi thế này có phù hợp không? Làm ơn hãy cung cấp những đặc kỹ mà tôi yêu cầu, như thế tôi có thể nhớ những người làm vậy khi hệ thống mở rộng sau này. Lời vừa xong hệ thống liền gửi tin nhắn tới, quản trị viên sát long nhân sinh sau ngàn năm đã bực mình bị thói ngạo mạn của kẻ thách thức quản trị viên hậu duệ suy sụp của huyết quỷ thần giáo khịt mũi mà nói không có cửa quản trị viên quân binh thế giới suy tàn nói bạn đã quá tự tin và nên biết giới hạn đi sung jun đọc xong không hề kiêng rè liền đáp như các ngài biết đấy tới trước phục vụ trước tôi chỉ nhận lấy ba người thôi lập tức một loạt các thông báo hiện lên quản trị viên hậu duệ suy sụp của huyết quỷ thần giáo đã thêm một đặc kỹ vào cửa hàng độc nhất của khế ước giả quản trị viên quân binh thế giới suy tàn đã thêm một đặc kỹ vào cửa hàng độc nhất của khế ước giả quản trị viên sát long nhân sinh sau ngàn năm đã thêm một đặc kỹ vào cửa hàng độc nhất của khế ước giả Sung Jun thấy vậy liền khẽ cười đắc chí, ánh mắt anh liếc nhìn bản sao thẩm mỹ, và giờ chỉ còn một thứ thật sự quan trọng. Một kẻ thù không chỉ cùng chỉ số mà còn cả cùng kỹ năng và đặc kỹ, mình sẽ được gì sau khi hấp thụ linh hồn nó đây? Hệ thống thông báo tới, bạn đã hấp thu linh hồn của kẻ thách thức Han Sung Jun giả mạo, độ thành thạo đã tăng lên 28%. Linh hồn của kẻ thách thức Han Sung Jun giả mạo đã kết hợp hoàn hảo với linh hồn của kẻ thách thức Han Sung Jun, đặc kỹ thánh lực đã đủ điều kiện và giờ đã kích hoạt, cố gắng chiết xuất thần tính. Sung Jun tròn mắt ngạc nhiên trước thông báo này suy tư, chiết xuất thần tính hệ thống tiếp tục thông báo thành công chiết xuất thần tính cấp đặc kỹ thánh lực ce cộng đã tăng một level có đặc kỹ kỹ thánh lực b trừ có thể thực hiện chuyển hóa thần tính và tích lũy thần thoại nghe đến đây anh liền đứng hình nghĩ thầm gì vậy chuyển hóa thần tính và tích lũy thần thoại dù có là gì thì cũng đều vô lý lẽ nào đặc kỹ thánh lực ce cộng đã in sâu vào linh hồn của người dùng han sung jun mình không biết cách dùng nên đã mặc kệ rứt lời sung jun liền rời đi anh thầm nghĩ thánh lực liệu cuối cùng mình có sử dụng được nó không một lúc sau hệ thống thông báo bạn đã vào phòng chờ tầng 13, bắt đầu mở rộng hệ thống, các cộng đồng theo quốc tịch toàn cầu đã được sáp nhập. Hiện tại bạn đã có thể tham gia các cộng đồng với độ khó khác nhau, các thành viên trong thí luyện hợp nhất sẽ không còn chia theo quốc gia nữa. Đánh giá xếp hạng theo quốc gia toàn cầu sẽ hoàn toàn hợp nhất, hiện tại bạn đã có thể xem bảng xếp hạng của các độ khó khác nhau. Sung Jun nghiêm nghị nghĩ, giờ mình sẽ gặp cả người nước ngoài trong các cuộc thí luyện nữa, HMM cũng chỉ là mở rộng hệ thống thôi. Nhưng tới mức này cuối cùng sẽ hợp nhất cả các thứ nguyên mất. Lúc này một thông báo khác chuẩn bị hiện lên, Sung Jun nhìn vào bức tường tròn mắt mong chờ. Thông báo cung cấp thông tin, bảng xếp hạng thí luyện tầng 12, Thợ săn SSS, Đại pháp sư SS cộng, Kim Sung Hun SS, Catherine Binus SS Huyết cuồng kiếm SS trừ, Phù thủy tháp thời gian SS trừ, Ta vốt S cộng. Đọc xong thông báo Han Sung Jun liền hiên ngang đi về phía tòa tháp, vừa đi anh vừa trầm tư nghĩ thầm, trở thành kẻ mạnh nhất có lẽ đó là lý do mình leo lên tòa tháp này và cũng là mục tiêu của mình. Mình đang tiến gần thêm một bước với mục tiêu ấy, Ít nhất mình đã là kẻ mạnh nhất trong số các thách thức giả tới từ trái đất rồi. Tuy nhiên, thứ nguyên như Calian hay Võ Lâm đều ở trong tháp thí luyện đã lâu. So với những thứ nguyên đó, trái đất chỉ là thứ nguyên mới và cũng là thứ nguyên yếu nhất. Trừ khi trình độ trung bình ở trái đất tăng lên, ta sẽ lại biến thành con mồi của các thành viên khác như ngày đó. Dù xưa hay nay thứ mình cần là một sức mạnh vô song không ai có thể ngăn cản. Rút luồng suy nghĩ anh liền dõng giặc nói, kho đồ. Hệ thống hiện ra, vương miện cho tàn của Hoàng đế cổ đại mị lực cộng 30%, vương miện cho tàn được hoàng đế cổ đại người sùng bái vị thần bóng tối dùng như nghi thức cổ xưa khi đội nó bạn sẽ lên ngôi với tư cách tinh linh vương một khi sử dụng độ bền của vật phẩm tiêu hao và sẽ bị phá hủy nếu hết độ bền thấy vậy sung run liền ngạc nhiên thốt lên tinh linh vương ư anh trầm tư nghĩ nhìn vào các vật phẩm thì thật ra là có vẻ quyền năng nhưng mô tả lại chung chung tiếp theo là phần thưởng thêm khi hoàn thành nhiệm vụ kỹ năng hấp hối b trừ thông thạo không hiệu ứng cơ bản sát thương chí mạng có thể bị vô hiệu hóa tuy nhiên khi kích hoạt hấp hối tiêu hao 88% thể lực của người dùng và cần một tuần để hồi phục hiệu ứng thứ cấp khi kích hoạt các giác quan được khuếch đại trong thời gian ngắn và hiệu ứng của các kỹ năng khác cũng được nâng cao hơn Han sung dung nghe xong há hốc mù ngạc nhiên nghĩ thầm ô kỹ năng có thể giúp mình một lần thoát chết sao đúng là mất một tuần hồi phục nhưng xét về hiệu ứng thì đây còn chẳng phải là hình phạt gì quá đáng cả anh nhất miệng khẽ cười nói và lại trong thí luyện này trừ phần thưởng còn có những đặc kỹ mình cướp được từ các quản trị viên nữa lúc này hệ thống bỗng hiện lên thông báo vui lòng nữa chọn các đặc kỹ sau đây thiết huyết bạo vương bạch hạc kiếm sư đặc kỹ bảo trợ sung Jun liền nhấn chọn đặc kỹ hệ thống thông báo tiếp bạn đã chọn đặc kỹ bảo trợ đặc kỹ thượng huyết công pháp giá 3.000 sb mô tả sức mạnh được ban cho những ai được thần chọn người nhận được đã trở thành cứu tinh nhiều thời đại qua nếu không có giao kết với một vị thần hiệu ứng duy nhất có được là chế ngự thần tính và tăng cường vận khí đặc kỹ ân điển của anh hùng ce cộng giá 3.000 sb mô tả sức mạnh được ban cho những ai được thần chọn người nhận được đã trở thành cứu tinh nhiều thời đại qua nếu không có giao kết với một vị thần hiệu ứng duy nhất có được là chế ngự thần tính và tăng cường vận khí đặc kỹ hồi phép nhanh chóng ce cộng Giá 3.000 SB, mô tả khi mana tụt xuống dưới một nửa. Bạn có thể hồi mana bằng cách hấp thụ từ thiên nhiên, tuy nhiên khi lạm dụng, bạn có thể gây tổn hại đến kinh mạch hoặc khí huyết quan trọng, ví dụ như một trong kỳ kinh bát mạch. Han Sung Jun nhìn ba đặc kỹ đắn đo, HM cả ba đều là đặc kỹ cấp C cộng nên khá tiết kiệm. Chắc là mình sẽ mua cả ba, dứt lời Sung Jun liền nhấn tay vào hệ thống chọn mua, hệ thống xác nhận lại, bạn đã mua giặc kỹ thượng huyết công pháp, đã trừ 3000 SB, bạn đã mua đặc kỹ ân điển của anh hùng CE cộng, đã trừ 3000 SB, bạn đã mua đọc kỹ phục hồi phép nhanh chóng C cộng, đã trừ 3.000 SB. Quản trị viên hậu duệ sang ngã của huyết ma giáo nhắc nhở bạn đừng quên ơn trợ giúp của ta. Quản trị viên chiến binh của thế giới sang ngã nhắc nhở bạn đừng quên ơn trợ giúp của ta. Quản trị viên sát long nhân sinh sau ngàn năm nhắc nhở bạn đừng quên ơn trợ giúp của ta. Sung run xua tay chắn nản đáp, rồi rồi tôi sẽ ghi nhớ. Anh thầm nghĩ, và trước khi trở lại phòng chờ, khi mình đã hấp thụ được linh hồn của bản thân, hệ thống liền nói, thành công chiết xuất thần tính. Cấp đặc kỹ thánh lực CE cộng đã tăng một level, có đặc kỹ thánh lực B trừ, có thể thực hiện chuyển hóa thần tính và tích lũy thần thoại chiết xuất thần tính bỗng dưng xuất hiện anh nhìn xuống ánh sáng phát ra từ ngực mình suy tư mình hoàn toàn cảm nhận được năng lượng trong tim thứ mình chưa từng có sau khi kích hoạt chiết xuất thần tính đây hẳn là thánh lực và lại Han sung du bỗng nắm chặt tay anh tập trung thử thi triển đặc kỹ mới đáp lại anh là một không gian tĩnh lặng nó khiến anh lập tức đứng hình một lúc sau anh chống tay hai bên sườn chắn nản nói đúng như dự đoán giống hệt những gì mình đã luyện trước khi tới phòng chờ cơ thể vừa được khai sáng mình chưa thể vận dụng dị năng nào cả Sung Jun thầm nghĩ, kỹ năng hồi phục và cường hóa các linh mục đó dùng ở tầng 11, mình không thể sao chép lại. Anh cao mày nói, bực thật mình đã kỳ vọng mà, họ có cho mình dùng không đây. Dứt lời anh liền ngồi khoanh tròn trên đất tự trấn an bản thân, bình tĩnh nào tĩnh tâm, bản tính chết tiệt đó lại quay lại rồi đấy. Hệ thống bỗng hiện lên thông báo, quản trị viên Bạch Hạc kiếm sư nháy mắt nói sẽ dạy thánh lực cho bạn. Quản trị viên Bạch Hạc kiếm sư khẳng định sẽ là sư phụ tốt hơn Thiết Huyết Bạo Vương, quản trị viên Bạch Hạc kiếm sư mời bạn tới không gian của quản trị viên. Sung Jun không chút đắn đo liền đáp, thôi cảm ơn quản trị viên bạch hạc kiếm sư khóc lóc vì bạn từ chối giao kết với cô ấy quản trị viên bạch hạc kiếm sư hỏi sao bạn có thể từ chối cô ấy và nói rằng nếu bạn tới gặp cô ấy sẽ dạy bạn cách dùng sung run lạnh lùng trả lời khi cần tôi sẽ học sau anh khẽ cười nói tôi muốn tự học hơn là phụ thuộc vào người khác hệ thống lập tức hiện lên thông báo quản trị bạch hạc kiếm sư mất hứng trong sự thất vọng nói nếu bạn muốn vậy thì thôi anh trầm tư nghĩ thay vì thánh lực hiện giờ mình cần phải tập trung để trở lên mạnh hơn nữa ít nhất cho tới khi giết được nam gông húc dù có chuyện gì đi nữa Nam Gông Húc sẽ lại tới tìm mình. Vậy nên, hay giờ xem thử những đặc kỹ mình cướp được từ các quản trị viên nhỉ, đặc kỹ thượng huyết công pháp. Giá 3.000 SP, mô tả chi hậu duệ của huyết ma giáo mới học được công pháp này có thể thay thế ma pháp với nội lực. Cho phép bạn thừa hưởng mạnh mẽ các đặc tính của ma pháp khi chiến đấu, nó sẽ cường hóa tinh thần chiến đấu bằng toàn bộ năng lượng và máu trong cơ thể. Đọc xong anh liền thích thú nghĩ thầm, thứ mình tò mò chính là thượng huyết công pháp. Hệ thống liền thông báo, đã kích hoạt thượng huyết công pháp, Han Sung Jun bắt đầu thử thi triển thượng huyết, vô số huyết khí lập tức bao quanh lấy cơ thể anh, sung run thẩm mỹ, cảm giác như mình đã biến thành một người được sinh ra để chiến đấu vậy, máu của mình sục sôi, đúng vậy đây là thứ mình cần. Đột nhiên anh bất giác che một bên mắt dường như đang muốn ngăn chặn điều gì đó. Bản tính ác của Han Sung Jun thích thú hiện lên. Nó nháo mặt khiêu khích, "Ây tên nhãi này ngươi vui vẻ một mình hả?" Sung Jun trừng mắt chửi thầm, "Chuyện quái gì vậy, sao cùng lúc bản tính chết tiệt đó lại trỗi dậy trong cùng một thể xác chứ, nếu không thì cũng chưa từng có tiền lệ này mà." Thanh huyết kiếm lúc này đã nằm gọn trong tinh bản tình ác. Hắn vung kiếm về phía Sung Jun nói lớn: Chết đi tên dễ lửa. Ha Sung Jun nhăn nhó lập tức lấy kiếm ra đáp trả. Anh mèo mau nói: Nếu ta chết ngươi cũng sẽ mất mạng đồ điên. Bản ác cười lớn trả lời: Ngu xuẩn, ta bỏ ngươi vì ta không thể có được ngươi. Ha Sung Jun bị thanh kiếm của bản ác ghi chặt. Nghe vậy anh liền phẫn nộ chửi thề: Mẹ kiếp mình không ngờ tới chuyện này. Làm gì đây? Hai tay Sung Jun cầm hai thanh kiếm tự đấu với nhau thể hiện sự đấu tranh thiện ác trong tâm trí của mình. Quan sát thanh kiếm anh thầm nghĩ thanh kiếm đang hấp thụ huyết khí mà thượng huyết công pháp tạo ra ư lúc này hệ thống bỗng hiện lên nhắc nhở sung run thượng huyết công pháp khi người dùng đạt tới cảnh giới hỏa kiếm nâng cấp huyết khí lên tối đa kỹ năng tối thượng sẽ được mở khóa Han sung Jun lập tức nắm chặt tay mình vào lưỡi kiếm hai thanh kiếm giành xé một hồi cuối cùng anh cũng đã kiểm soát được bản ác anh lạnh lùng giơ tay kiếm lên đâm về phía bản ác mình sẽ dùng huyết khí đẩy tên khốn đó ra chỉ thấy bản ác hét lên một câu rồi lập tức đăng xuất hệ thống thông báo tới bạn đã đủ điều kiện và sức mạnh thực sự của thượng huyết công pháp đã được mở khóa Tên của vật phẩm đã đổi thành Chân Thượng Huyết Ma Kiếm, đã tạo các vị trí hút máu chuyên biệt. Han Sung Jun nhìn thanh kiếm trên tay thắc mắc hỏi lại, vị trí hút máu chuyên biệt. Kỹ năng Hỏa Long Nhãn đã được kích hoạt. Chân Thiên Huyết Ma Kiếm A trừ, tốc độ phản ứng cộng 15%, tốc độ tấn công cộng 15%, một danh kiếm từng là báu vật truyền đời của huyết ma giáo. Khi đối tượng lựa chọn bị giết bởi Thiên Huyết Ma Kiếm, hấp huyết sẽ hút máu của đối thủ vào trong lưỡi kiếm và tăng chỉ số của nó. Một kỹ năng ngẫu nhiên sẽ được khảm vào trong lưỡi kiếm, có nhiều nhất 3 kỹ năng có thể khảm vào bởi hấp huyết và ngoài thời gian hồi kỹ năng sẽ không tốn thêm một cái gì khác. Tùy thuộc vào số tầng giải phóng những kỹ năng ẩn sẽ hiện ra, nếu thách thức giả Han Sung Jun sử dụng nó hiệu ứng độc nhất hấp huyết có thể kích hoạt. Sung Jun thầm nghĩ, có thể khảm kỹ năng vào kiếm ư và tới tận ba nữa và không phải trả gì ngoài thời gian hồi chiêu. Anh khẽ cười thích thú nghĩ thầm, cái này là một vật phẩm có thể phát triển chưa bao giờ xuất hiện. Hệ thống tiếp tục thông báo, bắt đầu thí luyện tầng 13, độ khó khó, chủ đề thí luyện là trận đấu chiến lược, thời gian còn lại 14 ngày. Điều kiện hoàn thành thí luyện hợp tác với đồng đội trong thời gian đó và hạ được huyết tộc bá tước điều kiện thất bại thí luyện tất cả thành viên đều bị giết hay hết thời gian phần thưởng hoàn thành thí luyện sách kỹ năng ngẫu nhiên a cộng hình phạt thất bại khi thí luyện chết đọc xong thông báo sung Jun liền suy tư một thí luyện theo đội à mình không có trải nghiệm tốt với thí luyện theo đội nhưng một sách kỹ năng ngẫu nhiên còn lại là hạng a cộng nữa hiện bản đồ thì luyện tầng 13, đánh dấu thành phố bị chiếm lĩnh bởi huyết tộc đánh dấu tu sĩ trốn trong thành phố bị chiếm lĩnh bởi huyết tộc đánh dấu địa điểm huyết tộc bá tước trong thành phố bị chiếm lĩnh bởi huyết tộc thiết lập thành viên thí luyện sung jun vừa bước về phía trước vừa nghĩ thầm Phiên thật phải tìm tu sĩ hay cái gì đó nữa. Chúng ta không thể cứ vào thành và giết bất cứ ai tới à. Giờ mình có khả năng đổ sát cả một thành rồi, mình nghĩ làm thế cũng được đấy. Đã thiết lập thành viên trong đội, để phù hợp với lối chơi biệt hiệu của thành viên trong đội sẽ hiện ra. Lúc này một người đàn ông to lớn tên ta rốt kỳ đi tới nói, khi thật cứ không biết tại sao hệ thống lại mở rộng, hóa ra là thí luyện theo đội à. Nhẫn giả huyền thoại lúc này cũng đã có mặt, anh ta cười vui vẻ nói, ô xin chào, ha ha lại gặp nhau rồi, pháp sư tháp đồng hồ liền tiếp lời, rất vui được gặp. Han Sung Jun cảnh giác nhìn đám người vừa tới nghĩ thầm, biệt hiệu đó, họ đều là những người chơi có thứ hạng cao. Kết quả thí luyện tầng 12, hạng 1 thợ săn, hạng 2 phù thủy vĩ đại, hạng 3 kim sung jun, hạng 4 Catherine Bennett, hạng 5 cuồng huyết kiếm, hạng 6 pháp sư tháp đồng hồ, hạng 7 ta rốt và hình như mình từng thấy tên người Nhật này ở hạng cao hơn rồi. Pháp sư tháp đồng hồ im lặng suy tư một lúc rồi nói, nhưng nơi này, tôi có thể ngửi thấy mùi máu. Nhìn bàn ăn lớn cùng với xác chết gần đó ông ta nói tiếp, đây là đại sảnh của huyết tộc à, bỗng nhiên một tiếng nói gây giận phát ra chính xác đám người huyết tộc từ đâu lao đến chỗ đám người sung run he he món trắng miệng đến kìa cảm ơn vì bữa ăn nhá nhẫn giả huyền thoại nhanh nhẹn hơn đã túm đầu một tên huyết tộc lên tiêu diệt ta rốt cũng không đứng nhìn liền ra tay giúp đỡ hai người họ song kiếm hợp bích chẳng mấy chốc đã diệt sạch đám quỷ kia nhẫn giả huyền thoại quay sang nhìn người bên cạnh nói tôi đã ngờ ngợ hóa ra anh từ hội lớn nhất của nga thật ta rốt lạnh lùng đáp tôi đâu có định giấu giếm điều đó đúng vậy tôi là chủ hội cape diễm ander ta Nhẫn giả huyền thoại thích thú xoay dao găm trên tay đáp, "Tôi biết mà, à tôi là một thợ săn từ hiệp hội thợ săn Nhật Bản, Michimoto Sachio." Ta rốt nghiêng đầu nhìn anh thốt lên, "Ô cậu nổi tiếng hơn tôi đấy, cậu là thợ săn hạng S duy nhất ở Nhật." Nhẫn giả huyền thoại được khen ngượng ngùng nói, "Cứ gọi tôi là Sachio." Dứt lời Sachio liền đi tới chỗ tập trung nói, "Dù gì thì mọi người đã sẵn sàng hết rồi nhỉ, huyết tộc có thể cảm nhận thấy đồng bạn bị giết nên chúng sẽ nhào tới đây sớm thôi." Pháp sư tháp đồng hồ liền nói, "Cậu không cần lo chuyện đó đâu." tôi đã thiết lập rào chắn ma pháp nên chúng không thể tới gần đây được. Sachio nhìn ông lão thầm nghĩ, kinh nghiệm đấy, cậu thắc mắc hỏi, ông là. Ông lão lạnh lùng đáp lời, tôi là David Taylor một pháp sư vô danh từ tháp đồng hồ. Sachio ngạc nhiên thốt lên, ô đó là nơi được biết đến như là tháp ma pháp mạnh nhất thế giới sao, ông là đại pháp sư đã về hưu à, nhưng lại bị kéo vào tòa nhà tháp này xui thật đấy. Ông lão khẽ cười đáp lời, tôi lại nghĩ đó là may mắn đấy, những thứ thần bí như tòa tháp luôn là đề tài nghiên cứu thú vị đối với các pháp sư thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình han sung jun liền tiếp lời a còn tôi là tôi là han sung jun một thợ săn hạng c từ hàn quốc tôi đã nghe một số thứ về thí luyện tầng 13 từ các quản trị viên kể có huyết tộc yếu nhất cũng có thể dễ dàng đánh bại một thợ săn hạng c và một huyết tộc bá tước có khả năng vượt trội so với thợ săn hạng s khả năng hồi phục của hắn khiến việc giết hắn gần như không thể nên như tòa tháp nói chúng ta cần phải giải cứu những tu sĩ đang lẩn trốn và nhờ sự giúp đỡ của họ để vượt qua thí luyện anh trầm tư nói thành phố này đầy huyết tộc làm sao chúng ta vào được ta rốt kỳ liền đáp rất nguy hiểm để bảo gió sa Chiu tiếp lời đúng vậy mất nhiều sức lắm một người trong số họ nói đầu tiên sa Chiu nếu cậu sử dụng kỹ năng ẩn thân và gom lại một số chúng thành nhóm nhỏ tôi sẽ thiết lập kết giới để chặn dấu vết chúng lại và sau đó chúng ta có thể xử nhóm đó trong một lần tôi nghĩ đó là cách hiệu quả nhất rồi người khác liền tiếp lời tôi đồng ý tốt vậy thì nếu chúng ta nhanh chúng ta có thể qua tầng 13 trong 10 ngày sung run nghe xong liền nghĩ thầm không nếu chậm như thế chúng ta không thể nhận phần thưởng thêm được anh đang dựa tường phía xa liền đi gần đến chỗ họ Sung Jun đặt hai tay lên hai chiếc ghế Sa Chiu và ta rốt kỳ kiên quyết nói. Mọi người, tôi nghĩ chúng ta nhầm lẫn ở đâu đó rồi, nhưng hoàn thành thí luyện như thế thật không hiệu quả. Pháp sư tháp đồng hồ liếc mắt nhìn anh vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi lại, không hiệu quả, vậy cậu có cách tốt hơn ư? Han Sung Jun khẽ cười đáp, dĩ nhiên một cái hiệu quả nhất, và cách đó là. Ta rốt kỳ nhìn Sung Jun tiếp lời, tôi cũng tò mò, có cách hiệu quả hơn cách này mà mọi người đều nhất trí sao? Sa Chiu hứng phấn nói thêm, bao như thách đấu giải hạng một thế giới vậy, anh có bí quyết để hoàn thành thí luyện à? Sung Jun liền đáp: CMLVLL. -E Sa Chiu ngơ ngác nói: Câm miệng lại và cái gì nữa? Pháp sư Tháp đồng hồ cũng nhăn nhó tiếp lời: Cậu vừa nói gì thế? Sung Jun không vội trả lời mà lập tức lấy ra thanh kiếm của mình. Anh dứt khoát tự chém một đường vào cánh tay phải. Bàn tay ma quái kia chỉ thấy giơ lên cao cử động vài lần rồi dừng lại. Bỗng nhiên tiếng bước chân rầm rầm phía xa truyền lại. cả một đội quân đã được Han Sung Jun triệu tập tới. Lúc này Sung Jun mới lên tiếng: Chúng ta có thể hoàn thành thử thách này bằng cách câm miệng lại và lao lên, cứ giết hết chúng là được một đội quân khổng lồ huyết tộc vừa tới nhìn thấy đám người sung run liền bàn tán con người lũ người đó đến từ đâu thế tao không quan tâm cứ ăn chúng đã máu tươi ba người còn lại thấy cảnh tượng này liền kinh hãi tột độ thốt lên hay cậu điên à muốn chết đến thế ư sung run thích thú đáp lời vậy bắt đầu kế hoạch cml lờ lờ nào lũ người huyết tộc lúc này đang điên cuồng lao đến một tên chém không được liền thốt lên hắn biến mất rồi tên khác vội đáp coi chừng lũ người đó sử dụng ma thuật ta rốt kia liếc nhìn pháp sư đồng hồ nói ông ẩn thân một nhóm mệt lắm đấy pháp sư đồng hồ cau mày bực bội nghĩ thầm sao luôn có mấy thằng điên luôn thích vứt bỏ công sức của mình trong thí luyện thế nhỉ điên tiết quá nhìn han sung jun và đám người huyết tộc trước mặt ông lão nói rất không may nhưng tốt nhất là bỏ mặc han sung jun và lùi lại thôi sung jun phía trước không hề biết tình hình phía sau anh nhìn một con huyết tộc ngơ ngác thốt lên ô các ngươi có những thiết lập cơ bản của điều khiển huyết dịch như tìm kiếm máu huyết à đám người huyết tộc vẫn đang điên cuồng lao tới hét lớn trở thành bữa ăn của chúng ta đi con người sachio đang cùng hai người kia chạy trốn bỗng ngoảnh mặt lại thắc mắc sao anh ta lại quyết định liều mạng thế nhỉ ánh mắt anh bỗng toát lên vẻ kinh ngạc sachio đột ngột dừng lại nói lớn mọi người nhìn kìa sung jun đang dùng kỹ năng huyết chân truy giả đám người huyết tộc cũng không khỏi kinh hãi thốt lên cái gì điều khiển máu nếu hắn có thể điều khiển máu không phải là giống chúng ta ư ừ. cái điếu khả năng điều khiển máu của hắn còn mạnh hơn chúng ta không thể nào Han sung jun nở một nụ cười đắc chí rồi lập tức kéo tay lại máu trong cơ thể đám huyết tộc kia liền bị moi ra sạch sẽ chỉ trong chớp mắt cả đội quân huyết tộc đã bị sung jun xử lý xong chúng phẫn nộ thốt lên khốn khiếp tên quái vật chúng ta cần tiếp pháp sư tháp đồng hồ sợ hãi thầm nghĩ khi đối đầu với kẻ địch mạnh hơn nhiều lần chiến thuật sẽ chẳng có tác dụng gì không thể nào cách tàn bạo này có thể thành công được vậy mà làm cách nào là do ta quá yếu ư david taylor là một pháp sư chiến đấu có thứ hạng cao người đã ở tiền tuyến một thời gian dài ông ta là một người thông minh kể cả trong tháp thí luyện bằng những chiến thuật vượt trội ông ta luôn đạt được kết quả tốt và luôn hoàn thành từng tầng thì luyện với thời gian và thiệt hại ít nhất nhờ đó ông ta luôn có tiếng nói trong cộng đồng thợ săn như thường lệ ở tầng 13 ông ta cũng đưa ra một chiến thuật khá tốt với trí thông minh của mình. Hiện tại không có chiến thuật là hiệu quả hơn nó nữa, tuy nhiên, -E MLVLL của Han Sung Jun thì chưa chắc. Khi nghe Dung Jun nói ông cau mày thầm nghĩ, nói gì thế? Chiến thuật là thứ cần được lập ra đầu tiên để giải quyết vấn đề, nhưng tất cả đã bị Han Sung Jun làm cho tỉnh mộng. Chúng ta có thể hoàn thành thí luyện này nếu chúng ta câm miệng lại và lao lên, cứ xử hết chúng là được. Han Sung Jun đang hăng say chiến đấu, chiêu nào chiêu đấy đều là một đòn chí mạng, thấy vậy mấy người phía dưới liền tròn mắt ngạc nhiên thốt lên. Cậu ta còn là con người à? Ta rốt kỳ ngoảnh mặt lại nhìn pháp sư tháp đồng hồ nói, cứ thế này thì tạm quên kế hoạch đó đi. Tốt nhất là đi hỗ trợ cho Han Sung Jun nhỉ? Sa Chiu liền tiếp lời. Tôi đồng ý. Taylor lập tức giơ tay lên ngăn lại. Khoan đã, tôi biết rằng người Han Sung Jun đó cậu ta có sức mạnh. Tuy nhiên, đây là thành phố của huyết tộc, chỉ một người không thể tự xử lý hết thành phố này được. Trước đây có vô số thợ săn có sức mạnh như quái vật đã xuất hiện trong tòa tháp. Vậy tại sao mà mô hình săn theo nhóm vẫn phát triển và lan rộng? Là bởi vì không quan trọng là cậu mạnh thế nào trong lúc chiến đấu cậu phải đối diện với vô số trường hợp không lường trước điều đó khi chúng ta làm việc một mình làm bất khả thi phải chứ sung jun phía trước đang cô độc chiến đấu đột nhiên anh bị vô số bàn tay giữ lại đám huyết tộc mới tới liền lao đến hết lớn một con người chết đi han sung jun trừng mắt rồi lập tức phóng đại cánh tay bị chúng giữ lên chẳng mấy chốc đám người quỷ tộc đã bị anh văng ra xa sung jun khởi động kỹ năng nhược huyết hút hết huyết khí của chúng anh thầm nghĩ nếu mình cứ tấn công theo cách này mình vẫn phải tiếp tục sử dụng vật phẩm hồi phục bùng nổ thân thể là một kỹ năng tốt nhưng tốn quá nhiều tài nguyên hồi phục đám người quỷ tộc bị đánh tàn tạ kinh hãi nói làm sao mà một con người lại có thể can thiệp vào quyền năng chiến thần ban cho chúng ta một tên bất giác thốt lên tông đồ đám người còn lại liền ngơ ngác nhìn về phía hắn nói cái gì tông đồ là tông đồ đó thần bảo hộ loài người đã gửi tới một tông đồ thần đã tức giận vì chúng ta giết hết con người trong thành phố chúng đột nhiên đồng loạt quỳ xuống nói chiến thần làm ơn cứu vớt tín đồ của ngài sung run mếu máu nghĩ thầm tông đồ của thần đặc điểm của huyết tộc là ảo tưởng à một tên khác liền gõ đầu tên vừa nói chửi lũ yếu đuối nhìn hắn kìa nó chỉ tay về phía Sung Jun rồi nói lớn, hắn đang thở hổn hển rồi, tên người đó mệt rồi. Giờ là lúc tấn công, lời vừa dứt đám quỷ đó liền lao tới phía Sung Jun. Han Sung Jun điềm tĩnh lấy ra viên ngọc sức mạnh màu đỏ, thấy nó lũ huyết tộc liền thốt lên, cái gì thế? Sung Jun khẽ cười đáp, đây là. Anh dừng lại ném tất cả viên tròn đỏ đó vào miệng, hai hàm răng cắn chặt khiến chúng vỡ tan tành, lúc này Sung Jun mới nói tiếp, tộc nhân của các người đấy. Hệ thống thông báo tới, sử dụng linh hồn huyết tộc bạn đã phục hồi thể lực, sử dụng linh hồn huyết tộc bạn đã phục hồi mana anh lập tức cười khoái chí nói hồi phục hoàn tất bắt đầu chiến đấu tiếp nào đám người huyết tộc nghe đến đây liền hét lên thất thanh một mình han sung jun chiến đấu với cả một đội quân lớn nhưng vẫn đang chiếm ưu thế sachio đứng phía trên quan sát liền nói anh ta đúng là một thách đấu giả có tài mà xem ra cận chiến là thế mạnh của anh ấy ta rốt kỳ tiếp lời tôi đồng ý cậu ta không hề mệt mỏi mà còn trở nên mạnh hơn nữa tôi sẽ đi giúp sachio liếc nhìn tay lơ nói mặc dù tôi tin rằng an toàn là trên hết nhưng tôi cũng muốn đi giúp han sung jun nữa hệ thống thông báo sử dụng toàn bộ linh hồn còn lại để bổ sung thể lực, sức mạnh tăng 3, tốc độ tăng 2, thể lực tăng, sức mạnh mà phát tăng 5. Song Jun thầm nghĩ, nếu chỉ so sánh về mức tăng trưởng nó còn tốt hơn khi mình hấp thụ linh hồn của bản sao và khi mình tiêu diệt tên huyết tộc bá tước, sẽ có những thứ hay ho đang chờ mình. Tin nhắn của các quản trị viên bỗng hiện ra, quản trị viên độc tài biển sâu đang hứng thú với bạn. Quản trị viên thủ lãnh lũ phản bội đã rất vui vẻ nhờ bạn và đang cười khúc khích. Quản trị viên ác quỷ bóng đêm nói rằng bạn là thách thức giả ác còn hơn cả ác quỷ và lũ quỷ đang bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. Quản trị viên sát long nhân sinh sau ngàn năm đang cười sự xuất sắc của bạn và nói bạn có tiềm chất của một anh hùng. Quản trị viên hậu duệ suy sụp của huyết quỷ thần giáo đã gửi lời khen kèm bất ngờ với sức mạnh ma pháp bạn sử dụng. Quản trị viên quân binh thế giới suy tàn nói rằng bạn rất có giá trị đầu tư và nở nụ cười thỏa mãn. Sung run thích thú nói, ngon. Các quản trị viên có vẻ chú ý đến mình rồi. Không thiệt gì khi gây ấn tượng tốt với các quản trị viên. Mấy người Sa Chiu lúc này đã chạy xuống chỗ Sung run Thấy họ anh liền nói, tôi nghĩ mấy người đi tìm tu sĩ rồi chứ. Taylor đáp, chúng tôi xin lỗi từ giờ chúng tôi sẽ theo cậu nên ra lệnh đi Sachiko lập tức giơ tay lên nói tôi đồng ý ta jotki cũng tiếp lời đồng đội thực tình thì tôi không tin lắm vào quyết định của cậu mấy nhưng mà cậu làm tôi bất ngờ rồi đấy sung du nhìn họ nói vậy là mọi người thấy cmlvll có hiệu quả rồi phải không hệ thống bỗng hiện ra nói kỹ năng giác quan thứ sáu đã kích hoạt ha sung jun cảm nhận được một sức mạnh huyết tộc cực lớn ở cách đó không xa anh khẽ cười thầm nghĩ tên huyết tộc bá tước ta jotki dường như cũng cảm nhận được luồng sức mạnh đó kinh hãi thốt lên ma thuật khổng lồ tên huyết tộc bá tước sử dụng được lượng ma thuật này luôn ấy hả david taylor nói đó chắc phải là nội tại độc nhất tuy nhiên vấn đề là hắn ta mạnh đến mức có thể khống chế sức mạnh đó hoàn hảo không sachio ngưng ác tiếp lời vậy chúng ta làm gì đây cứ thế này sớm muộn gì chúng ta cũng chết han sung jun thấy họ hốt hoảng như vậy liền trầm tư nghĩ những thợ săn trước đây mình từng ngưỡng mộ giờ lại trở thành những người cần mình bảo vệ không nghĩ rằng mình đã mạnh đến mức này rồi dứt luồng suy tư anh liền nói mọi người hãy sẵn sàng chạy khỏi nơi này và tìm tu sĩ và mang lại đây sachio lập tức đáp vâng tu tôi nghĩ chúng ta không cần phải làm không để sa chiêu nói hết lời sung run liền nói thêm tôi sẽ thành thật nếu mấy người ở lại tôi nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến tôi khi tôi không thể bảo vệ cho mọi người được anh thầm nghĩ sự thật là mình không thể bảo vệ được hết cả ba người mình cần săn tên huyết tộc bá tước một mình để hấp thu linh hồn hắn càng đóng góp nhiều sát thương vào việc tiêu diệt hắn mình càng có khả năng hấp thu linh hồn của hắn ta rốt khi nhìn anh đáp chúng tôi sẽ nghe theo cậu dù cho tôi thấy hơi khó chịu khi thấy mình không khác gì bù nhìn đứng ngoài david taylor cũng tiếp lời chúng tôi sẽ mang tu sĩ lại đến cậu cố chờ nhé nhìn ba người kia rời đi, Sung Jun lập tức nói: vậy thì chúng ta bắt đầu chứ nhỉ? Hệ thống xác nhận kỹ năng tập trung chiến đấu đã kích hoạt, độ tập trung của người dùng tăng lên 5 lần. Đặc kỹ thượng huyết công pháp đã kích hoạt, kỹ năng huyết chân truy giả đã mạnh mẽ kích hoạt, sẽ can thiệp vào toàn bộ khả năng khống chế huyết dịch trong vùng thi triển kỹ năng. Một luồng sức mạnh cực lớn đã được Han Sung Jun thi triển tấn công tòa lâu đài của huyết tộc. Phía bên trong tên huyết tộc bá tước đã cảm nhận được lãnh thổ của mình đã bị xâm phạm, nó phẫn nộ hết lớn. Sao một con người tầm thường lại dám chống lại ta? Tao đã mất công duy trì thành phố này để còn sử dụng, nhưng hôm nay ta sẽ biến nó thành địa ngục. Dứt lời nó liền điều khiển huyết khí đáp trả lại Sung Jun. -Zoo. Sung Jun đang cố hết sức để chống đỡ lại, anh mếu máu thầm nghĩ, a nó mạnh hơn mình dự kiến. Sau một lúc rằng co Sung Jun đã thấm mệt, anh cau mày đau khổ thốt lên, mình toi rồi. Lực lượng của ngài, một quả nho trên đĩa do những nô lệ người lùn khiêng được lấy lên, khuôn miệng với những chiếc răng sắc nhọn mở ra. Ba tước ma cà rồng Senner đang thưởng thức tráng miệng của hắn ta. Ta không biết từ khi nào, ta cứ liên tục chiến đấu rồi chiến đấu thôi, càng ngày, càng nhiều. Chiến đấu đã trở thành cuộc đời của ta, như tất cả những kẻ tham vọng khác vậy, khi tỉnh táo thì ta đã đứng trên đỉnh vô số xác chết, và sự tham vọng của ta đã vươn đến tận trời. Thần chiến đấu đã chọn Seo nơi trở thành học trò triển vọng của mình. Mong ước tận cùng giống loài của ta là phá hủy liên minh bốn quốc gia của loài người. Chúng ta đã giết vô số con người và phá hủy ba quốc gia, đến mức gốc rễ của liên minh bốn quốc gia là tượng đài sự sống đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Và nếu bọn ta hoàn toàn chinh phục được quốc gia cuối cùng này, thì ta sẽ được thần chiến đấu công nhận làm học trò thật sự, và vươn tới đỉnh cao trở thành đế vương của ma cà rồng người hầu hớt hải chạy vào bá tước có chuyện rồi lực lượng của ngài đang bị giết hại chính xác là bị tàn sát bởi một con người xeo nơ lộ ra ánh mắt đáng sợ nô lệ tí hon khó khăn khiêng một tấm gương đến xeo nơ tức giận ngươi nói cái gì một con mắt quan sát tình hình bên ngoài để báo về cho xeo hắn ta cắt bay đầu của nô lệ tí hon cho vào miệng ta đã xử lý hết mọi kẻ tự xưng chiến binh rồi mà đế quốc nào cử bọn này tới người hầu run rẩy chúng chúng đột nhiên xuất hiện những chiếc răng sắc nhọn của ma cà rồng va vào nhau. đột nhiên quân của ta lại đột nhiên bị tàn sát sao? sao có thể chứ? bọn linh trắng vô dụng đó. Selner giống giận. sao chúng có thể tự nhiên xuất hiện giữa lòng thành phố mà tránh hết tất cả ánh mắt của quân ta chứ? đám người hầu bị cơn thịnh nổ của Selner ép đến co quắp nôn ra máu. Bá tước, xin ngài hãy bình tĩnh. Selner phát điên. ta chỉ cần hoàn toàn chinh phục thành phố này để được công nhận là học trò thật sự thôi. hắn phá hoại mọi thứ rồi. sao hắn dám? một con người tầm thường thấp kém. một cơn sóng màu đỏ cuộn trào. Ta đã cố gắng duy trì thành phố này để sử dụng nó sau này, nhưng giờ ta sẽ biến nó thành địa ngục. Máu tươi ồ ạt chút xuống. Han Sung Jun nhìn phạm vi của sóng máu. À, kích thước to hơn mình tưởng. Anh cười trừ, chắc mình không chặn được chiêu này đâu, tiêu đời rồi. Anh quyết định bỏ chạy. Quanh quyết định mình nên bỏ cái thành phố này để cứu đồng đội thôi. Anh nhìn thấy vị trí của những người còn lại bên kia. Đại Hồng Thủy đuổi đến ngay sát sau lưng anh. Han Sung Jun quay người vươn tay về phía nó. Lá chắn được tạo ra. Đại Hồng Thủy đánh xuống khiên chắn. Nước ồ ạt chảy ra bốn phía xung quanh. Han Sung Jun có thể cảm nhận sức công phá của nó mãnh liệt đến mức nào. Sức lực của anh không ngừng tiêu hao. Ư, ừ, một chút nữa thôi. Tấm khiên cuối cùng vẫn không trụ được bị đánh cho nát vụn. Han Sung Jun ngã lộn nhào, đại hồng thủy cuồn cuộn nhấn chìm mọi thứ. Cơn khi chúng đi qua để lại một thành phố hoang tàn. Han Sung Jun nằm phơi mình trên bãi đá đổ nát. Ba người kia vội vàng chạy lại, "Han Sung Jun, cậu ổn chứ?" Anh nghiêng đầu sang nhìn bọn họ. "A, à, anh hỏi, mọi người sao rồi?" Ông David đáp, "Đều ổn cả." sao cho ô vươn tay muốn kéo nam chính dậy đều nhờ có anh trực tiếp đứng cản đường bọn chúng đấy tôi còn tưởng bọn tôi sẽ chết hết chứ đột nhiên có âm thanh kỳ lạ vang vọng xeo nhảy xuống gần chỗ bọn họ đôi mắt hắn ta đỏ như máu và mái tóc trắng dài bay trong gió thật bất ngờ chúng thế mà lại sống qua chiều đó làn da trắng như xác chết của anh ta thật sự rất dọa người vậy thì chúng không phải ăn may mới tới được đây sao mà cả rồng đánh giá đội hình bốn người cái tên ngây thơ yếu ớt và ba tên vẫn lành lặn đó chắc là những thành viên chủ chốt xeo bắt chéo hai cánh tay máu tụ lại nơi cổ tay của hắn. Một lưỡi đao máu được tạo ra, Seo Nơ gầm lên, bọn con người hạ đẳng, ta sẽ xé xác các người. Ba người kia cảm thấy bất an cùng lo lắng. Han Sung Jun đi lên trước, tất cả lùi lại, tôi sẽ đối mặt với hắn. Ander dây cùng hai người kia biết bản thân không giúp gì được, vậy thì, bọn tôi lùi lại đây, nếu cần thì gọi bọn tôi nhé. Seo Nơ gầm lên, ai cho phép cơ, ta không cho phép các người đi. Hắn tựa như con rơi phóng về phía ba người. Đôi mắt đỏ quạnh của Seo nhìn họ chằm chằm đang hưng phấn thì hắn bỗng nghi hoặc hình như có thứ gì đó vừa bay qua. Xeo Nơ nghiêng đầu thì thấy kẻ mà hắn cho là ngây thơ yếu ớt cũng đang nhìn hắn. Tên này đứng đó từ lúc nào vậy? Han Sung Jun cất giọng bình tĩnh hỏi: Ngươi có nghe câu cầu được ước thấy chưa? Anh cười tươi giói: Ta sẽ trả lời tất cả những gì ngươi đã nói. Xeo Nơ chuyển mục tiêu sang Han Sung Jun, tên điên này, sao ngươi dám ra vẻ trước mắt ta? Sung Jun hờ hững: Đầu tiên, bằng tốc độ mắt thường không theo kịp Sung Jun cắt ra vô số vết kiếm, ta sẽ xé xác ngươi. Seo Ư cảm thấy cơ thể mình bị chia cắt. Ba người kia thấy cảnh này thì kinh ngạc há hốc miệng. Ha Sung Jun phân phó, tất cả nhanh tìm các giáo sĩ đi. Sao Chiu nghi hoặc, anh giết tên đó rồi mà, có cần nữa không? Ha Sung Jun nhắc nhở, không phải có gì đó là sao? Lời nhắn kết màn thử thách tầng 13 đáng ra phải hiện ra chứ, nó chưa hiện ra cái thông báo nào mà. Kỹ năng hỏa long nhãn đã được kích hoạt, các mảnh của bá tước ma cà rồng Seo Nơ đang ghép lại bằng sức mạnh tái sinh. Ba người kia sửng sốt kinh sợ, không, tình trạng đó mà hắn vẫn sống lại được sao? Không thể nào, Sachio đề nghị, thành phố tiêu tàn thế này thì chắc giáo sĩ cũng chết hết rồi, hay là chúng tôi chiến đấu cùng cậu để hạ nó nhé. Han Sung run từ chối, "Không, tôi sẽ chặn hắn lại. Mọi người hãy đi tìm giáo sĩ hay thánh vật gì đó rồi mang đến đây. Anh nói thế để họ rời khỏi nơi này, xin lỗi, nhưng tôi phải tự mình giết con boss." Mấy người kia cũng không phản đối nữa, nếu cậu nói vậy thì, được thôi, Mario đáp, "Tuần tra là việc của tôi, tôi sẽ làm hết sức có thể." Cơ thể Ma Ca rồng dần tái tạo lại, Selner tái sinh. Hắn gầm lên giận dữ, tên khốn khiếp sao ngươi dám sao ngươi dám làm thế với ta han sung Jun cảm thán năng lực tái sinh của hắn đúng là đáng kinh ngạc thật kỹ năng hồi phục và sức mạnh của hắn chắc chắn mạnh hơn mình nghĩ seo nơ tạo ra huyết đao lao đến han sung Jun như người tránh đi đòn tấn công của seo nơ nhưng kinh nghiệm chiến đấu của mình mạnh hơn hắn nhiều seo nơ mắng chửi đồ sâu bọ những viên đá bị huyết lăng cuốn lên bọn chúng theo điều khiến của seo ơ bắn về phía sung Jun. đợi đến khi huyết thạch sắp sửa đánh vào trên người thì sung Jun bật sang một bên điều đáng nói là bọn chúng lại có thể đổi hướng di chuyển để đuổi theo anh han sung jun bắt chéo hai thanh kiếm qua đầu huyết thạch nổ tung từng viên seo nơ đắc ý sao hả con người kia ta mạnh hơn ngươi một bậc đấy han sung jun như bóng ma vòng ra sau người hắn anh công nhận ừ ta biết mà như thế mà ta đã học được một kỹ năng seo nơ giật mình quay người lại hắn ngay lập tức hắn phải hét lên chói tai cơ thể hắn bị chia thành nhiều mảnh nhưng ngay lập tức sung jun thấy máu thịt của hắn tái sinh lần này mình chém hắn còn mỏng hơn lần trước mà hắn vẫn còn hồi phục được sợ nổi ra gà thật, không thể nào. Sung Jun nhắn mày, không lẽ thử thách này thật sự là bất khả thi khi không có các giáo sĩ trợ giúp sao? Thành phố đã ở tình trạng này thì có người sống mới lạ. Cơ thể Seo Nơ hoàn tất tái sinh, Sung Jun mắng, phiền thật đấy. Seo Nơ chế nhạo, ngươi tưởng có thể giết ta ư? Không có cửa đâu. Han Sung Jun không đầu không đuôi nói, tò mò. Seo Nơ không hiểu anh muốn nói gì. Han Sung Jun hưng phấn, ta chỉ tò mò thôi. Ta phải giết ngươi bao nhiêu lần thì ngươi mới thật sự chết? Huyết khí trên người anh được giải phóng. Seo Nơ không dám tin nhìn bàn tay đang run rẩy của mình. Ta, à, Nơ, lại đang sợ hãi sao? Điều này làm hắn nghiến chặt răng. Hắn giống giận, đừng khinh thường ta, ta là người sẽ trở thành vua ma cà rồng đấy. Han Sung Jun không để hắn ra tay đã sử dụng nhát thứ ba, vô số đường kiếm cắt vào thân thể Seo Nơ. Hắn lập tức tái tạo lại cơ thể. Seo Nơ ôm một bên đầu, đừng tưởng đã thương ta là ngươi có thể thắng. Không để cho hắn nói xong Han Sung đã cắt ra nhát thứ tư. Seo Nơ cười điên cuồng, vô dụng thôi, ha ha ha, ngươi đâu phải chiến binh thực sự, ngươi không thể giết ta đâu, ngay sau đó là nhát thứ năm tên ma cà rồng này vẫn phách lối chỉ cần ngươi còn là con người thì không thể thoát khỏi giới hạn về sinh lực ngươi sẽ sớm mệt mỏi rồi gục ngã thôi han sung Jun lạnh nhạt đọc ra một con số 6. đến nhát thứ bảy thì seo nơ đã tái mặt không nói được tiếp sau khi tái tạo hắn chỉ vào sung Jun quát ầm lên ngươi thật sự là chiến binh huyền thoại đó sao ngươi có thể dùng mana mà không kiệt sức chứ han sung Jun đáp lại hắn bằng nhát chém thứ 8. hệ thống thông báo bạn đã nhận thành tựu nghệ sĩ trên chiến trường kích hoạt kỹ năng thuật tra tấn cấp đê trừ Han Sung Jun nhìn ma cà rồng đang tái tạo lại mà phân vân, nên làm thịt thái lát hay thịt băm nhỉ? Nhưng chưa kịp để anh nghĩ xong thì tên ma cà rồng này lại quay lưng chạy trốn, hắn là một con quái vật. Seo nơi bị cắt đến còn mỗi cái quần ngắn, cứ thoát thần đã. Han Sung Jun ngồi xổm trên trụ đá nơi ma cà rồng lướt qua, ta nói rồi, ta sẽ trả lại ngươi những lời ngươi nói. Anh tàn ác rút kiếm, ai cho phép, ta sẽ không thả ngươi đi đâu. Làn da đã trắng của ma cà rồng nay càng trắng hơn, tên điên, đồ khốn tàn độc. Nhát chém thứ chín giáng xuống, Seo gào thét trong tuyệt vọng, dừng tay, ta sẽ thương lượng, phải, đàm phán, à không, giao dịch đi, ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi muốn. Nhát thứ 10, ta nói ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì, tiền tài hay danh vọng đều được cả. Nhát thứ 11, a, à, cứ giết ta đi, ta không thể sống thế này. Nhát thứ 12, Seo Nơ chửi rủa, ngươi không phải chiến binh, ngươi chỉ là một tên sát nhân tàn độc thối nát. Hệ thống thông báo, bạn đã nhận thành tựu khởi nguồn cuồng nộ, kỹ năng khuếch đại đau đớn cấp dê trừ đã kích hoạt, cơ thể Seo Nơ lại bị chém thành trăm mảnh. Hắn khóc thét, dừng lại, ta đầu hàng ta sẽ làm tất cả tùy theo ý ngươi han sung jun không để ý đến lời nói của hắn ngươi có cầm miệng rồi chết được không ngươi còn hồi phục bao nhiêu lần nữa bỗng nhiên han sung jun nghĩ đến điều gì đó anh cười xấu xa aha sung jun ngoắc ngoắc ngón tay nhóc lại đây Sao nơ còn chưa tái tạo hết vội vàng chạy lại vâng han sung jun nói với cái tên ma cà rồng đang run rẩy trong tư thế đầu chân cắm xuống đất mông chồng lên trên có một cách giải thoát cho ngươi nếu ngươi phối hợp ta sẽ cho ngươi chết ngươi thấy sao chưa bao giờ seo muốn chết như bây giờ ta phải làm gì kỹ năng khiên phản đòn đã kích hoạt cột ánh sáng từ trên phóng xuống phá hủy mặt đất một dạng biến hóa của khiên phản đòn bù nhìn phản đòn han sung jun nói với hắn thứ này ngươi cứ đánh nó đến khi nào ta bảo dừng seo nơ nghi hoặc không hiểu han sung jun uy hiếp sao còn không đánh ngươi còn muốn sống không seo nơ lập tức bậy dậy phi đến chỗ bù nhìn ta đánh ngay đây hắn ta hoang mang một loạt các sự kiện hôm nay từ đầu đến cuối toàn bộ mình không hiểu nổi chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tên con người điên rồ này bỗng xuất hiện và tàn sát thế lực mạnh nhất lịch sử, ma cà rồng hết nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ quái. nắm đấm của Seo ở nện xuống bù nhìn, lẽ nào một phỏng đoán hiện lên trong đầu hắn, thí luyện của các vị thần. Seo ở tự thấy suy nghĩ của mình là chính xác, phải vô dĩ việc con người mang dị năng chế ngự huyết đã kỳ rồi. Vì ma cà rồng dần trở nên lơ là, họ muốn siết chặt luật lệ, đây hẳn là cứu tinh của ma cà rồng, hắn muốn tôi luyện chúng ta trở nên cảnh giác hơn. Cột sáng từ bù nhìn phóng thẳng lên, kỹ năng khiên phản đòn giờ có thể chống sát thương tích lũy. Han Sung Du lên tiếng, thôi đủ rồi, vậy thì. Trong mắt Seo Nơ tràn ngập mong đợi vì cái suy nghĩ của hắn ta. Nhưng Han Sung Jun lại lộ ra biểu cảm ác quỷ, đến lúc lìa đời rồi, Seo Nơ tự mắng bản thân, cứu tinh cái con khỉ. Giải ánh sáng màu đỏ từ khiên phản đòn tràn về phía Seo Nơ. Hắn bị bọc trong một quả cầu, nếu ngươi vẫn sống dù ta có giết ngươi bao nhiêu lần đi chăng nữa. Han Sung Jun phóng mạnh thanh kiếm ra, mũi kiếm đâm đến quả cầu chưa Seo Nơ. Hệ thống thông báo, kỹ năng khiên phản đòn đã giải phóng toàn bộ sát thương hấp thụ được cùng lúc tính toán của nam chính là ta chỉ cần cho ngươi bay màu là không để sót miếng thịt nào cả xeo nơi tràn ngập mong đợi cuối cùng cũng được chết một cơn chấn động khủng khiếp xảy ra han sung Jun im lặng nhìn về trung tâm của dư chấn một loạt thông báo hiện lên chúc mừng bạn đã vượt qua tầng 13 tháp thí luyện phần thưởng hoàn thành của bạn là sách kỹ năng ngẫu nhiên cấp a cộng đã được chuyển tới kho đồ phần thưởng hoàn thành của bạn là 90.000 điểm phần thưởng hoàn thành của bạn là 4.000 sb phần thưởng hoàn thành của bạn là 5.000 sb vui lòng di chuyển tới phòng chờ sung Jun bật cười ha ha mình đã giết được hắn. Vậy thì có thể hấp thụ máu của Selner rồi, hệ thống đã từng nói, khi hút máu, nếu bạn xác định và giết mục tiêu bằng thiên huyết ma kiếm, bạn có thể hấp thụ máu của mục tiêu cùng thanh kiếm và cường hóa các dị năng của vật phẩm, đồng thời học được một kỹ năng mới. Sung Jun đưa thiên huyết ma kiếm chạm vào máu của Selner, kỹ năng độc nhất của thiên huyết ma kiếm hút máu đã kích hoạt, máu xung quanh lập tức bị kéo ngược về. Khi hấp thụ máu của bá tước ma cà rồng Selner, cấp vật phẩm đã tăng lên cấp A, điểm kinh nghiệm 300 trên 1400. Khi hấp thụ máu của bá tước ma cà rồng Selner, kỹ năng cường hóa máu cấp C cộng đã được ghi nhớ tại vị trí hút máu chuyên biệt, vị trí hút máu chuyên biệt. Kỹ năng cường hóa máu cấp C cộng, mô tả, khi hấp thụ máu của bá tước ma cà rồng seo bạn có thể cường hóa máu thuộc miền chế ngự huyết. Hiệu ứng, khi dùng mana và cường hóa máu thuộc miền chế ngự huyết, chống chịu và kiểm soát cũng được cường hóa. Chân thiên huyết ma kiếm kỹ năng cường hóa máu đã kích hoạt. Trong mắt sung run hơi giãn ra, ô, bá tước ma cà rồng, kỹ năng chế ngự huyết còn mạnh hơn hắn, cảm giác như thể mình từng là vua ma cà rồng vậy. Sung run hài lòng, không tồi, dù mặt xấu là mình có thể bị hiểu lầm. Một loạt các chỉ số được tăng lên, bạn đã hấp thụ linh hồn của bá tước ma cà rồng và liên tục tăng cường dị năng. Sức mạnh tăng 5, nhanh nhạy tăng 4, sức bền tăng 6, ma lực tăng 7, chống chịu tăng 5. Ánh sáng vàng phóng lên, bạn đã chiếm thần tính của linh hồn bá tước ma cà rồng nơ, điều kiện của đặc kỹ thánh lực đã hoàn thành, dị năng đang kích hoạt, đang chiết xuất thần tính. Sung Jun quan tâm, chiết xuất thần tính, mình từng nhìn thấy thông báo này một lần khi hấp thụ linh hồn của nhân bản, hệ thống thông báo, chiết xuất thần tính thành công, đặc kỹ thánh lực cấp B đã thăng cấp. Khi bạn tích lũy thần thoại qua đặc kỹ thánh lực cấp B, cấp bậc sẽ gia tăng nhanh chóng. Sung Jun nhớ lại, hồi đó mình không biết, nhưng điều kiện để chiết xuất thần tính là do linh hồn có sở hữu thánh lực hay không. Ta không thể chiết xuất thần tính từ ma cà rồng thông thường, nên có lẽ nó chỉ áp dụng cho thánh lực có cùng le như mình. Sung Hun nhăn mặt, còn nhiều thứ mông lung quá, mỗi lần có gì đó liên quan tới thánh lực xuất hiện lại đau cả đầu. Hệ thống thông báo, hấp thụ một trong các lý năng của bá tước ma cà rồng, bạn đã hấp thụ kỹ năng mị lực cấp C. Sung Jun tưởng đâu mình nghe nhầm, mị lực do bạn đang hấp thụ một linh hồn mạnh hơn người dùng, việc đánh giá đặc kỹ chiết xuất sẽ bắt đầu. Sung Jun khẽ hử một tiếng, anh nghi hoặc, kẻ thù mạnh, kẻ thù không xử được, tiêu chuẩn đánh giá này là sao? Là đánh giá chủ quan à? Nhưng mình không phải không biết, các linh hồn liên quan tới thần hay tông đồ đều được xét là cấp cao. Đánh giá thành công, đã xác nhận bá tước Ma Cà Rồng xeo Nơ sở hữu đặc kỹ, chiết xuất đặc kỹ của linh hồn. Đặc kỹ thu phục lòng tin cấp C đã được khắc ghi vào linh hồn của người chơi Han Sung Jun. Sung Jun nhìn ngẫm cái tên của đặc kỹ, thu phục lòng tin, có người gọi anh, han sùng run. Sachio báo lại, nhà xe Rick đang dùng đặc kỹ bảo hộ để bảo vệ người dân rồi, có nhiều người sống sót hơn ta nghĩ, an đờ dây chấn an người dân, đừng lo, ma cà rồng đã bị diệt trừ rồi. Tiếng hò reo tôn sùng vang vọng, oa, không ngờ anh ta một mình đánh bại bá tước ma cà rồng, anh chính là anh hùng của chúng tôi. Anh hùng đích thân tới đây, Chúa đã ban phước cho ta, sứ giả của thần linh vĩ đại, cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp. Hệ thống thông báo, đặc kỹ thu phục lòng tin đã cảm nhận được lòng tin mạnh mẽ dành cho người chơi. Xung Jun bất ngờ, người dân. Anh nhìn thấy nguồn ánh sáng vàng rực rỡ thoát ra trên đầu mỗi người đang dành lòng tin cho mình ư? Anh chống cảm suy ngẫm, thì ra ngay cả lòng tin trong ảo tưởng cũng là lòng tin. Xung Jun kéo khóe miệng, mình phải tận dụng tốt cơ hội này. Kỹ năng mị lực cấp C đã được kích hoạt. Xung Jun bày ra dáng vẻ mà anh cho là đẹp chi oai phong. Độ nhận diện của bạn mạnh mẽ hơn, tầm ảnh hưởng tới người khác lớn mạnh hơn. Tiếng hò reo vang dội từ người dân càng trở nên mãnh liệt hơn. Xung Jun nghĩ, nhưng tôi không nói dối. Bạn đã nhận thành tựu tôi không nói dối, ma lực cộng một. Đặc kỹ thu phục lòng tin đã kích hoạt diện rộng, thu phục lòng tin xung quanh dành cho bạn, đặc kỹ thánh lực đã kích hoạt diện rộng. Tính toán thần thoại dựa trên kết quả thực tế so với đức tin của tín đồ, Han Sung Jun thoải mái tiếp nhận nguồn năng lượng tràn vào người, thần thoại. Hệ thống thông báo, thần thoại người diệt trừ ma cà rồng đã hoàn thành. Một loạt các thông báo hiện lên, thần thoại kẻ diệt trừ ma cà rồng đã được kích hoạt, hiệu ứng vô hiệu hóa khả năng phục hồi bắt đầu liên kết với thành tích, hiệu ứng thanh tẩy bắt đầu liên kết với thành tích, dưới chân Han Sung Jun được bao quanh bởi vòng sáng. Anh suy đoán bởi vì mình đã chấm dứt chu kỳ hồi phục vô tận của bá tước huyết tộc nên mình đã nhận được hiệu ứng vô hiệu hóa khả năng hồi phục và bởi vì mình đã gây ra một trận thảm sát tại thành phố của huyết tộc nên mình đã nhận được hiệu ứng thanh tẩy thú vị cuối cùng thì mình cũng hiểu được bản chất của việc tích lũy thần thoại rồi việc thu phục đức tin mình đạt được ở tan đem cùng với đặc kỹ thánh lực dưới hình thái của thần thoại thì đặc kỹ mới đã được tạo ra bên trong những đặc kỹ có sẵn tuy trước giờ chưa từng sử dụng nhưng nhìn cách mà thánh lực từ từ tuôn trào ra ngoài có vẻ như khi mình kích hoạt thần thoại thì thánh lực bên trong tim sẽ bị tiêu hao hệ thống nhắc nhở không có đủ truyền thuyết và đức tin đức tin đã được tích lũy sẽ được dự trữ cho lần thần thoại kế tiếp mình nghĩ quá trình thu phục đức tin chắc đã kết thúc rồi đúng lúc đó hệ thống thông báo đặc kỹ thu phục đức tin đã giải trừ tâm trạng hung sung run thoải mái và tầng này đã kết thúc một cách em đẹp sachio và ander dây trước khi rời đi phất tay chào tạm biệt anh ông david chưa đi làm anh hơi bất ngờ tôi từng nghĩ cậu chỉ là một tên nhóc đần độn nhưng có lẽ tôi đã quá xem thường năng lực của cậu rồi ông vươn tay về trước cho phép tôi gửi lời xin lỗi đến cậu Sung Jun bắt tay ông ấy, không có gì. Hệ thống nhắc nhở, Thần Chiến Tranh đã nhận thấy sự tử vong từ những môn đồ tiềm năng của hắn, mặt đất dưới chân hai người chấn động. Ừ, Thần Chiến Tranh đã nhận ra sự hiện diện của bạn, Thần Chiến Tranh đã cảm nhận được thánh lực của bạn và địch ý đang dâng cao, cơ thể Han Sung Jun khụy xuống. Ư, ừ, ông David lo lắng, có chuyện gì vậy? Mô hôi chảy ròng ròng mặt Sung Jun, Thần Chiến Tranh, mặt đất nứt toác ra. Có người không chạy kịp bị rơi xuống. A, à, bạn đã rơi vào thánh vực, vô số người rơi xuống dung nhanh bên dưới, chuyện gì thế này? Sung Jun cố gắng chống cự áp khí trên cơ thể, thí luyện chắc chắn đã chấm dứt rồi mà. Ông David khó khăn chạy ngược dòng với người dân tị nạn. Ông bối rối khi thấy cổng dịch chuyển của mình bị dòng thần lực ngăn cách, cổng dịch chuyển của ta. Han Sung Jun tiến đến bên cạnh ông, "Ngài pháp sư Anh Quốc, hãy bắt tay với tôi thêm lần nữa đi." Nói rồi anh bắt lấy cánh tay của ông ấy rồi dùng lực ném thật mạnh. Đích đến của ông David chính là cánh cổng dịch chuyển của ông ấy, cậu ta khá là thiết tinh tế, nhưng giải pháp của cậu ta rất hiệu quả. Dòng thánh lực bên dưới vết nước không ngừng sôi sục. Han Sung Jun chỉ đạo mọi người, đứng sang một bên nào. Anh đám mạnh xuống đất khiến bàn tay mình lõm vào trong. Kỹ năng khiên phản đòn kích hoạt, tấm khiên rộng lớn trải lấy đáy của khu vực mọi người đang đứng. Ông David chăm chú nhìn nam chính, mình không biết liệu cậu ta có phải là một chiến binh hay không, nhưng nếu vẫn tồn tại một người hùng trong cái thế giới vô nhân tính này, thì chắc người hùng ấy sẽ trông như thế này nhỉ? Tôi hy vọng cậu sẽ an toàn ra ngoài. Anh hùng của trái đất, Han Sung Jun chỉ huy mọi người, tôi không thể giữ lâu hơn nữa, làm ơn qua cầu nhanh lên. Sung Jun hơi thất vọng, có lẽ mình hy vọng thừa thãi rồi họ chẳng biểu hiện thêm chút đức tin nào cả phí thì giờ quá mình còn cần phải vào cổng để hệ thống thông báo thần chiến tranh cảm thấy ghê tởm bởi vì một kẻ phàm phu tục tử lại sở hữu thần tính người dân của thế giới này ôm đầu kêu rên đầu tôi cảm giác như nó muốn vỡ đúng là ngay sau đó nó nổ tung thật máu tươi bắn lên mặt han sung run anh nhìn thấy toàn bộ người dân đã chết hết thần chiến tranh nói rằng những con thú vật mà tháp thí luyện nuôi dưỡng lại dám cả gan vượt giới hạn ánh mắt sung run tối tăm anh lẩm bẩm vượt giới hạn ánh mắt anh tràn ngập cam phẫn ngươi mới là kẻ đã vượt giới hạn đấy thằng khốn chỉ cần ta còn nhận được sự bảo vệ của tòa tháp thì ngươi cũng chẳng thể nào đụng đến tao đúng chứ nếu ngươi không còn gì để nói thì tạm biệt thần chiến tranh đang cười với một nụ cười tà ác Xung run quay người tiến về phía cánh cổng của mình mình cần phải mạnh hơn thần chiến tranh nói rằng hắn không thể chờ đợi cái chết đang trực chờ trong mắt sung hun đỏ quạnh a à, có nghĩa là ngay cả thần thánh cũng không thể đối phó mình một cách bất cẩn được các thông báo nối nhau bạn đã đặt chân đến phòng chờ của tầng 14, hệ thống đang mở rộng những vật phẩm riêng biệt của tầng như khiêu chiến đã được thêm vào kho đồ riêng của người ký kết một số loại dược đã được thêm vào kho đồ riêng của người ký kết kinh nghiệm của bạn có được sẽ được tích lũy hình ảnh người dân bị nổ tung đầu hiện lên trong tâm trí anh han sung run thở sâu tự nói với mình dù sao thì đó cũng chỉ là một không gian mà tháp tự tạo ra không nên để cảm xúc bị rối loạn bởi những thứ mà bản thân vốn không biết là thật hay giả thần chiến tranh nhỉ bởi vì mình đã phát sinh mâu thuẫn với vị thần của tất cả con người thần thẩm tra nhắc nhở đừng tin những vị thần khác họ sẽ xem ngươi như kẻ địch vậy thì kết cục có lẽ sẽ như thế này nhỉ? Kệ đi, đừng bận tâm về những thứ mà bản thân không thể làm chủ được, thay vào đó cứ lo việc trong khả năng thôi. Han Sung Jun cầm trên tay một cục đá, trang phục sách tương của Na nháy mắt được khôi phục. Kho đồ riêng của người ký kết, SB 11500, danh mục kỹ năng, danh mục đặc kỹ, danh mục vật phẩm. Người ký kết Thiết Huyết Bạo Vương và Bạch Hạc Kiếm Sư, bạn đã mua, đặc kỹ con đường của kiếm sư cấp S, trừ đi 10000 SB. Đặc kỹ con đường của kiếm sư, giá 10000 SB, mô tả, cho những kẻ đang đắm chìm trong mâu thuẫn giữa mạnh lên để sinh tồn và sống để mạnh lên. Đây là một đặc kỹ dành riêng cho những người sử dụng kiếm, bạn có thể phát triển kỹ năng độc lập liên quan đến kiếm và sự khai sáng độc lập sẽ trở nên dễ dàng hơn. Han Sung Jun tiến vào lãnh địa của Bạch Hạc kiếm sư, bạn đã vào rừng. Bạch Hạc kiếm sư rất vui mừng khi thấy anh, một khoảng thời gian rồi nhỉ Sung Jun. Cô nhẹ giọng, ta nghe từ người phụ nữ đó rồi, ngươi kết thủ với quý tử của phái Nam Công hả? Sung Jun gật đầu, ừ, bằng cách nào đó, mọi chuyện là như vậy. Bạch Hạc kiếm sư đoán, chắc là do ngươi đã dùng SB để mua đặc kỹ của ta bởi vì Nam Gông húc nhỉ, Sung Jun xác nhận, đúng. Cô khen ngợi, vậy thì ngươi quyết định đúng rồi đấy. Nếu nói theo cách thông thường thì ta phải gọi ngươi là thiên tài đấy, Sung Jun. Bởi vì chẳng cần một đường lối khai sáng chính quy nào mà ngươi vẫn học được các thế kiếm pháp một cách tự nhiên, có thể nói là nó vượt qua cả việc mô phỏng thông thường, hơn nữa, lúc thí luyện tầng 12, ngươi không chỉ nhận biết kiếm ý mà còn cải biến nó, trở thành song kiếm kỹ, Sung Jun nghĩ, chỉ là mình có chút năng khiếu mô phỏng thôi mà. Bạch Hạc kiếm sư nhận định, từ việc ngươi có thể tiến bộ thông qua một ít bộ pháp của phái nam gông ta thấy ngươi rất có tiềm năng trở thành một đại cao thủ sung run bất ngờ đại cao thủ bạch hạc kiếm sư so sánh theo ta thì không có gì bất ngờ khi ngươi là người đầu tiên sáng lập ra kiếm phái sung run bất ngờ đến mức đó cơ à bạch hạc kiếm sư khai ngợi quyết định chọn đặc kỹ của ngươi lần này rất đúng đắn bởi vì bất cứ thứ gì mà ngươi học và giác ngộ đều trở thành kỹ năng hữu dụng trong tháp ta sẽ dạy ngươi tất cả nhưng ta có một điều kiện cô nghiêm túc ngươi có muốn thiết lập mối quan hệ sư đồ với ta không han sung jun đáp được rồi tôi sẽ nhận cô làm sư phụ bạch hạ kiếm sư bối rối sung Jun, không phải ta muốn ép buộc ngươi làm gì đâu ngươi có thể nghĩ về nó cần sung dung giơ tay cắt ngang không tôi đã quyết định rồi bạch hạ kiếm sư có chút thở phào nếu như ngươi muốn thế thì ta sẽ không từ chối sung Jun nghĩ bạch hạ kiếm sư là người đã leo lên tầng 40 của tòa tháp cho nên chẳng có lý do gì để từ chối một sư phụ như vậy cả bạch hạ kiếm sư cẩn thận nhắc về sau đừng có hối hận đấy sung Jun hỏi cô cô định đối xử tệ với tôi để tôi hối hận hả giống như là đúng thế hả Bạch Hạc kiếm sư phủ định ngay, "Không." Cô giải thích, "Sư phụ là người mà trong đời ngươi chỉ được có một thôi, huống hồ là người trong võ lâm luôn coi trọng chữ nghĩa cho nên ta hy vọng ngươi không hối hận." Sung Jun khẳng định, "Nếu như cô đã lo lắng về điều đó thì chắc chắn tôi sẽ không hối hận." Anh thầm nghĩ, "Có mấy ai trong võ lâm mà mình có thể nhận làm sư phụ chứ?" Bạch Hạc kiếm sư đẩy người muốn đứng lên, "Vậy thì làm theo thủ tục, ta sẽ chính thức giới thiệu lại một lần nữa trước khi ngươi tiến hành bái sư." Cô trịnh trọng, "Ta là thủ lĩnh thứ 17 của kiếm phái gia tộc họ Bạch, là đệ nhất cao thủ của thế hệ trước. Đây chính là ta, Bách Xeo Hoa, người sẽ trở thành sư phụ của ngươi. Sung Jun bất ngờ, cao thủ đệ nhất võ lâm. Anh cúi đầu hành lễ với cô, nói ngắn gọn thì võ thuật chia làm tâm pháp và thể pháp. Tâm pháp chính là kỹ thuật tinh luyện pháp lực bên ngoài, đưa nó vào bên trong thân thể. Sau quá trình tinh lọc ấy, pháp lực được dự trữ trong thân thể sẽ biến thành nội lực. Thể pháp là kỹ thuật sử dụng cơ thể, bao gồm phi trọng lực thể kỹ và kiếm thuật tương ứng với bộ pháp của người tập. Đó là tất cả về võ thuật. Ngoài ra còn có những loại võ thuật hướng đến việc sử dụng những năng lượng tâm thuật đặc biệt. Nhưng nghe nhiều rồi thì tất nhiên người ta phải đặt ra vấn đề thượng huyết công pháp có phải là tâm thuật hay không sung jun hỏi tôi có một vài điều tò mò sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như tôi sử dụng tâm thuật khác mà tôi đã từng học đúng chứ ánh mắt bạch hạc kiếm sư đáng sợ ngươi nói cái gì ngươi đã biết tâm thuật khác rồi à cô ra lệnh giải thích chi tiết vào nhanh lên sung jun đáp à sau lời giải thích của cô thì tôi chợt nghĩ rằng tôi có biết một thứ tương tự tâm thuật bạch hạc kiếm sư nhìn anh hầm hầm tương tự có lẽ nào ngươi biết tu luyện vận dụng ao ra có phải ngươi học nó từ thiết huyết bạo vương không? Sung Jun nghĩ tu luyện ao ra. có phải đó là một nhánh khác của tâm thuật? Anh trả lời không phải vậy. Bạch Hạc Kiếm Sư có vẻ không nghe. À ta không phải người thất hứa kiểu đó. Ta không thể tin à được. Để ta kiểm tra thử. Một cơn gió ập đến người nam chính. Ừ. Không biết từ bao giờ có bàn tay đã đặt trên bụng anh. Khi nào mà? Không, trước đó. Bạch Hạc Kiếm Sư nhòi người lại vạch áo anh lên để làm kiểm tra. Trong lòng Sung Jun gào thét này sư phụ. Sung Jun vẫn là không chịu được hô to sư phụ. Bạch Hạc kiếm sư nghiêm túc, im lặng một chút đi, cô ngơ ra, "Ừ." Bạch Hạc kiếm sư nhìn anh, "Khi ta loại bỏ ma lực thuần túy thì chẳng có dấu vết nào cho thấy ngươi đã học qua tâm pháp cả." Sung Dung ngập ngừng, "Cái đó, Thượng Huyết công pháp thật sự là một đặc kỹ được bảo trợ bởi một quản trị viên được gọi là kẻ thừa kế sa ngã của cái gì đó hoặc ai đó đến từ tầng thứ 12, và tôi đã sử dụng nó khá thường xuyên bởi vì nó giúp giác quan chiến đấu được nâng cao hơn khi tôi kích hoạt Thượng Huyết công pháp." Bạch Hạc kiếm sư lau mồ hôi, "Đó là quyền năng chứ không phải là công pháp, tất nhiên có vẻ như những tâm pháp ngươi học được suốt thời gian quan đã dung hợp vào đặc kỹ nhưng dù sao cũng không thể gọi đó là tâm pháp được sung run đáp tôi hiểu rồi anh ngập ngừng nhưng mà sư phụ người còn định giữ tư thế này bao lâu nữa nháy mắt gương mặt bạch hạc kiếm sư đỏ bừng cô dùng hết tốc lực trượt về xa bạch hạc kiếm sư úp mặt vào cánh cửa ta xin lỗi là do ta thô lỗ rồi sung run bày tỏ không sao đâu khí tức u ám trên người cô tỏa ra nhưng ta vẫn không thích sắc khí trên người cô phát tán việc một tên cầu tạp chủng của huyết giáo lại đi bảo trợ cho một cái tâm pháp thấp kém như một đặc kỹ sung Jun cười gượng mình nghĩ rằng mình phải đổi cách nhìn về bạch hạc kiếm sư này rồi bạch hạc kiếm sư đưa ra lời khuyên nhưng mà ta nghĩ ngươi không học tâm pháp thì có vẻ sẽ tốt hơn đấy sung Jun nhìn cô khó hiểu cô giải thích ngươi có thể hấp thụ ma lực mà không cần đến tâm pháp và nếu ngươi học một số lượng lớn tâm pháp bằng những quyền năng khác nhau thì chắc chắn có thể sử dụng chúng luân phiên sung Jun phân vân ổ không ạ à? bạch hạc kiếm sư ngượng ngùng đáp Ổn thôi vì võ thuật của ta không quá phụ thuộc vào tâm pháp, tuy nhiên, tâm pháp là một thứ rất quan trọng trong mối quan hệ sư đồ, nên những gì xảy ra vừa rồi. Cô ho khan để lấy lại bình tĩnh, "Đầu tiên, ta sẽ dạy ngươi kiếm thuật, cố nhìn kỹ mà mô phỏng nhé." Sung Du nghiêm túc, "Được rồi." Kỹ năng tập trung chiến đấu kích hoạt, khả năng tập trung đã tăng gấp 10 lần. Bạch Hạc kiếm sư rút kiếm, mỗi đường kiếm cô tung ra đều hữu lực cùng đẹp mắt. Sung Du nhìn đến ngây người, khác với dáng vẻ dịu dàng thường ngày, dáng vẻ của cô ấy bây giờ là thứ mình chưa hề được thấy trước đây, cô ấy thật sự là cao thủ võ thuật và cũng khá là hiếu chiến. Bạch Hạc kiếm sư nghiêm túc, ta sẽ cho ngươi thấy những thứ cơ bản nhất của Bạch kiếm thất chiêu, Bạch kiếm trảm hải. Thanh kiếm trong tay cô ấy khắc họa từng đường nét uyển chuyển mà mạnh mẽ, đôi mắt sung run mở to. Sau khi kết thúc Bạch Hạc kiếm sư nói, nếu ngươi không thể nhìn thấy rõ thì ta thành thật xin lỗi, ta đã cố làm chậm hết sức rồi. Sung run tiến lên, ổn thôi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu mô phỏng lại. Han Sung run theo phân tích của mình bắt đầu múa kiếm, cảm giác giống như chính không gian là thứ không thể tránh né, cho nên chỉ có cách kéo nó lại gần và cắt nó không gian bị nhiễu loạn sung run trong vô thức hoàn thành kiếm chiêu giống như thế này nhỉ anh quay đầu tôi cố hết sức để mô phỏng rồi người thấy thế nào trên mặt bạch hạc kiếm sư tràn ngập kinh hãi cái cái này thật vô lý mỗi thế hệ đều sản sinh ra rất nhiều thiên tài những người này có năng lực bẩm sinh về việc tiếp thu thông tin và từ đó đạt được những thành tựu vượt trội hơn người thường thiên tài thể hiện đỉnh cao năng lực bằng việc hiểu phán đoán và tiếp thu tuy nhiên bất cứ thiên tài nào cũng cần phải luyện tập dù ít hay nhiều nhưng han sung run hỏi tôi làm đúng không hả Bạch Hạc kiếm sư sốc đến ôm đầu, cái gì thế này, chỉ cần nhìn một lần mà có thể mô phỏng đến mức này. Nam Chính Nghi hoặc nhìn cô, Bạch Hạc kiếm sư gọi, sung Jun, có vẻ như ngươi không hiểu sự tuyệt diệu của nó rồi." Bạch kiếm thất chiêu là một môn võ sử dụng những nguyên lý phức tạp hơn so với Thanh Thiên kiếm pháp mà Nam Gông Húc sử dụng. Sun Jun hỏi, "Thanh Thiên kiếm pháp?" Bạch Hạc kiếm sư nói với anh, "Hai chiêu mà ngươi sao chép từ phái Nam Gông Thanh Thiên Quang kiếm và Thanh Thiên Vũ kiếm là một phần của Thiên Thiên kiếm pháp." Jun nhớ ra, "A, à, có phải đó là những kỹ năng mà Nam Gông Húc đã từng sử dụng không?" Bạch Hạc kiếm sư nói tiếp, chưa nói đến việc nó vượt qua những nguyên lý cơ bản như nhanh và chậm mà Thanh Thiên kiếm pháp sử dụng, và nó là một thể pháp sử dụng những nguyên lý phức tạp để tự điều chỉnh không gian, nhưng ngươi có thể lập tức sao chép Bạch kiếm Trảm Hải mà không gặp bất cứ vấn đề nào. Chỉ bằng một lần quan sát mà lại không khác gì so với ta thị phạm, xung Jun nghĩ, những nguyên lý nhanh và chậm không là gì với mình cả. Bạch Hạc kiếm sư công nhận, ngươi quả thiên tài với một trực giác nhạy bén. Ta chưa bao giờ thấy ai có thể học được một kỹ năng chỉ bằng cách nhìn à, phần lớn đều phải thông qua trải nghiệm và tự đánh giá. Sung Jun bày tỏ, nhưng dù người nói vậy thì tôi vẫn chưa hiểu ý của người lắm. Bạch Hạc Kiếm Sư tin tưởng, một ngày nào đó, cậu có thể sẽ học được một số lượng lớn các loại võ thuật trên thế gian. Bình thường thì võ thuật phải được hiểu và tái tạo lại bằng một quyển bí kíp đóng vai trò nền tảng. Tuy nhiên, với cậu thì chẳng cần bí kíp gì cả, cậu chỉ cần nhìn qua là có thể mô phỏng lại tất cả. Tuy nhiên, ta sẽ giúp cậu biết cách sử dụng ma lực. Ung Jun nghĩ, thân pháp, quyền pháp, khinh công và cả cầm nã thủ, mình sẽ học tất cả những thứ mình có thể. Chính là kiếm thuật, bạch kiếm thất chiêu bạch kiếm chảm hải nắm giữ không gian và cắt đứt nó làm cho đối phương không thể tránh né bạch kiếm quán không kỹ thuật đâm trọt cực kỳ mạnh mẽ có thể xuyên thủng mọi phòng thủ bạch kiếm chiết hư không kỹ năng phòng thủ bóp méo không gian xung quanh bạch hạc kiếm sư thấy sự phát triển của đồ đệ mà vui mừng nhảy cẫng lên cổ vũ sung dun thấy thế thì gãi đầu ngại ngùng anh chân thành tôi đã học được rất nhiều thứ xin cảm tạ người sư phụ bạch hạc kiếm sư nghĩ đến hai từ sư phụ mà vui vẻ a à, nếu ngươi nghĩ vậy thì tốt rồi sung dun cúi người vậy thì tôi xin cáo biệt tại đây bạch hạc kiếm sư có chút hụt hẫng a à, mới đó mà đòi đi rồi à không ở lại thêm chút nữa đi sung jun đáp tôi sẽ trở lại gặp người sau bảo trọng sư phụ cứ mỗi lần nghe đến từ sư phụ mà nam chính gọi thì bạch hạc kiếm sư lại vui vẻ như muốn bay lên cô hắng giọng kiềm chế bản thân được rồi cậu cũng bảo trọng sung jun với tài năng của ngươi mà cộng thêm việc cố gắng rèn luyện thì chắc chắn tiền đồ vô lượng hệ thống thông báo bạn đã đến phòng chờ tầng thứ 14. sung dung tổng kết mình đã học được rất nhiều rồi tuy hơi xấu hổ khi không thể học hết tất cả bảy kỹ thuật của bạch kiếm thất chiêu nhưng le vừa hiện tại chưa cho phép hệ thống hiển thị kẻ diệt quỷ cấp b cộng kỹ năng của kẻ diệt quỷ mặc dù kiếm thuật của mình đã tiến bộ rất nhiều nhưng so với thanh thiên kiếm pháp của nam gông hút cùng bạch kiếm thất thức của sư phụ thì mình vẫn còn rất thiết sót mình sẽ tạo ra kỹ năng bằng cách sử dụng quyền năng kiếm vương chi lộ quyền năng kiếm vương chi lộ cấp s mô tả cho những kẻ đang đắm chìm trong mâu thuẫn giữa mạnh lên để sinh tồn và sống để mạnh lên đây là một quyền năng dành riêng cho những người sử dụng kiếm bạn có thể phát triển kỹ năng độc lập liên quan đến kiếm và sự khai sáng độc lập sẽ trở nên dễ dàng hơn. Quyền năng thiết huyết kiếm kích hoạt, kỹ năng tập trung chiến đấu kích hoạt, sung run thi triển lại chiêu thức đã học, sử dụng thanh thiên kiếm pháp cùng với bạch kiếm thất thức như là chiêu song kiếm đã giúp nó hoàn thiện hơn bao giờ hết. Nhưng nếu muốn phát triển nó thành một kỹ năng thì vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Bạch Hạc sư phụ bảo để phát triển một kỹ năng thì cần phải là một hệ phóng được công nhận như một kỹ năng. Nam chính quyết định, được rồi, sử dụng bạch kiếm thất thức làm nền tảng và khi nào muốn thì mình có thể kết hợp với thanh thiên kiếm pháp. Cùng lúc đó, việc tấn công bằng song kiếm là một kỹ thuật phòng thủ tuyệt vời, có hàng vạn vết cắt trong không gian, hàng nghìn ý nghĩ thoáng qua và lặp lại trong đầu bạn. và quyền năng kiếm vương chi lộ đã được kích hoạt. sung run kinh ngạc. Kỹ năng tiên giao kiếm pháp cấp A trừ đã được kích hoạt. Kỹ năng tiên giao kiếm pháp cấp A trừ. Độ thông thạo 0%. Motea, kiếm thuật được phát triển bởi việc kết hợp bạch kiếm thuật kỹ và thanh thiên kiếm pháp. Hiệu ứng căn bản khi sử dụng kiếm các sửa đổi bổ sung sẽ được thêm vào các chiêu thức cơ bản của Bạch Kiếm Thất Kỹ và Thanh Thiên Kiếm Pháp và hiệu quả của các chiêu thức cơ bản sẽ được nâng cao. Hiệu ứng chi tiết, khi sử dụng song kiếm kỹ, một phần những chiêu thức cơ bản của Bạch Kiếm Thất Kỹ sẽ gia tăng tốc độ đánh và sức mạnh lên hai lần. Nam Chính vui mừng, có một kỹ năng đã hiển thị rồi. Sung Jun nhéo cầm nghĩ, nhưng trong khi mình thích việc có một vài sửa đổi, có vẻ nó có chút lờ đờ. Anh mở ra kho đồ, phần thưởng của thí luyện tầng 13, sách kỹ năng ngẫu nhiên cấp A+, quyển sách kỹ năng cho phép bạn nhận được ngẫu nhiên một kỹ năng hạng B+. Đây là kỹ năng mà chỉ có kẻ tham gia thử thách mới có thể dùng, không thể chuyển cho người khác. Sung Jun mở sách ra, thử dùng nó xem nào, dù sao cũng chẳng có gì để mất. Bạn đã sử dụng sách kỹ năng ngẫu nhiên A cộng và đạt được kỹ năng B cộng, quyền năng sự chúc phúc của người hùng đang được kích hoạt. May mắn của bạn tạm thời tăng lên nhanh chóng, kỹ năng huyết linh quỷ kiếm B cộng đã được kích hoạt, kỹ năng huyết linh quỷ kiếm B cộng. Độ thông thạo 0%, mô tả, một kiếm thuật bí ẩn mafia có người thừa kế của huyết quỷ giáo mới có thể học, hiệu ứng căn bản. Khi bạn sử dụng kiếm, những nguyên tố ác quỷ sẽ thâm nhập vào trong lưỡi gươm gây nên hiệu ứng phá hủy cho tất cả các sinh vật sống hiệu ứng chi tiết khi sử dụng những chiêu thức cơ bản của kỹ năng một hiệu ứng riêng biệt song liên kích sẽ kích hoạt và những chiêu thức cơ bản sẽ gia tăng độ hiệu quả lên hai lần sung run mong đợi thêm một chút nữa quyền năng kỹ riêng biệt tổng hợp kỹ năng đã được kích hoạt kỹ năng tiên giao kiếm pháp đã bắt đầu ở ô tổng hợp trung tâm quyền năng lời chúc phúc của người hùng đã được kích hoạt may mắn của bạn sẽ tạm thời được gia tăng nhanh chóng tổng hợp kỹ năng hoàn tất bạn đã biểu thị một kỹ năng mới kỹ năng tiên gia quỷ kiếm cấp s được biểu thị sung dung tiến vào cánh cổng tầng tiếp theo bắt đầu thí luyện tầng 14, độ khó rất khó chủ đề của thí luyện lần này là trận chiến dưới nước thời gian còn lại 7 ngày điều kiện thông qua thí luyện săn tất cả quái vật bên dưới lòng hồ trong thời gian quy định điều kiện thí luyện thất bại kẻ tham gia thử thách bị giết chết hoặc hết thời gian thí luyện phần thưởng thông qua thí luyện đôi giày của tinh linh gió cấp a cộng hình phạt thí luyện thất bại tử vong hệ thống nhắc nhở bạn đã gặp một đối thủ mạnh mẽ khó đối phó với tư cách là người chơi kỹ năng ý chí bất khuất kích hoạt khuôn mày han sung run nhíu chặt Gan Gông húc bộ dạng chờ đã lâu, ngươi định để thiếu chủ này chờ đến bao lâu nữa đây? Ngươi không tìm đến ta kể cả khi ta giết hết đám quái vật này, nên ta cứ nghĩ rằng ta đến đây là do nhầm lẫn. Khung cảnh dưới chân hay xung quanh hắn phải nói là khủng khiếp để hình dung. Nam Gông húc một tên cùng tính khó nhai, Han Sung Hun dường như cảm nhận được máu trong người đang sôi sục. Anh mở ra một loạt các kỹ năng, kỹ năng gia tốc tức thì đã được kích hoạt, kỹ năng tập trung chiến đấu đã được kích hoạt, kỹ năng sự ân sủng của gió đã được kích hoạt. Tất cả tốc độ tăng 70%, tiến độ liên kết kỹ năng hiện tại 7 trên 7 hiệu ứng riêng biệt của giày tốc độ cấp c cộng đang nâng cấp tốc độ tức thời của bạn hai kẻ không đội trời chung lao thẳng vào nhau nhìn chiêu thức của nam chính nam gông húc tự hỏi hỏa kiếm ư làm sao ngươi dùng được nó chứ sung Hun nhếch mép đáp trả sao chưa gì mà ngươi đã giật mình ngạc nhiên rồi vậy kịch hay vẫn còn ở phía sau đấy dứt lời anh liên tục ra đòn về phía tên gông húc trước sức ép mãnh liệt ấy nam gông húc dù có cẩn thận cơ nào vẫn bị sung run đả thương hắn bị nam chính đá bay người về phía sau lưng đập mạnh vào núi đá chưa kịp định thần lại Hành động tiếp theo của Sung Jun khiến Nam Gông Húc giật mình hoảng hốt. Trước mắt anh ta là ba nhát chém song song mang đầy khí lực, lao nhanh với vận tốc chóng mặt. Chỉ sau vài giây, ba nhát chém ấy đã bay thẳng đến vị trí mà Nam Gông Húc đang đứng gây rúng động không nhỏ. Nam Gông Húc gồng mình dùng kiếm đỡ lấy đòn phản công. Nhìn đối thủ yếu thế, Sung Jun đắc chí hỏi: Sao hả? Kỹ năng kiếm thuật cấp S mà ta mới thể hiện ra như thế nào? Thông tin cụ thể về kỹ năng Giao Tiên Quỷ Kiếm Pháp được lưu trong bảng hệ thống như sau: Thông thạo 0%, mô tả hợp nhất một số võ công tuyệt thế thần thông khai sinh ra tuyệt kỹ quỷ kiếm hiệu ứng lưỡi kiếm kết hợp thuộc tính quỷ khí cực mạnh gây sát thương liên tục cho bất kỳ mục tiêu nào còn sống cho đến khi mục tiêu đó ngã xuống chi tiết hiệu ứng đặc biệt liên trong kích sĩ kích hoạt ngẫu nhiên gia tăng thêm luồng kiếm khí bắn về phía đối thủ sung Jun nghĩ thầm liên song kích bắn thêm 2 đến ba tia kiếm khí tấn công cùng lúc với đòn tấn công lúc ban đầu tất cả tia kiếm khí đều có sức mạnh như nhau đây vốn đã là một chiêu thức mạnh mẽ rồi đã vậy giờ còn thêm hiệu ứng này anh lên tiếng nhắc nhở tên nam gông húc vết sẹo đó trên má của ngươi sẽ dày vào ngươi đến chết đấy nam gông Húc cười khẩy tay vận ra luồng khí tím hắn cau mày hỏi ngược lại sung run dựa vào tí máu này sao lời vừa dứt tên này xông lên tấn công sung run một cách trực diện hai bên đánh qua đánh lại một hồi lâu không phân thắng bại nam gông Húc nói với sung run kiếm pháp người đang sử dụng cùng thuật khinh công tất cả đều thuộc về võ lâm minh sao lúc trước ngươi lại xấu võ công của ngươi vậy sung run tiếp lời ta không có dấu ta thực sự sợ là ta có thể sẽ chết khi đối đầu với ngươi vậy nên ta đã học nó trong suốt cả ngày hôm nay đấy nam gông húc nghiến chặt răng tức giận ngươi đúng là kẻ thô lỗ ba hoa khoác lác mà qua cách người nói người học được các loại võ công đó chỉ trong một ngày là ta biết ngươi nhảm nhí và khủng điên rồi sung Jun bất lực không muốn giải thích thêm anh nói với tên họ nam kia tin hay không tùy ngươi nhưng có người đã nói với ta rằng ta là một thiên tài võ học đấy à mà chưa hết ta còn có thể làm nhiều điều hơn nữa đó lời nói của anh đi đôi với hành động nam gông húc đã bị anh hất lùi về sau yêu thế hoàn toàn tên đó tròn mắt thốt lên kiếm pháp này là bất lực tên họ nam này chỉ biết nghiến chặt răng mà chửi rủa đồ khốn kiếp đúng là một kẻ không biết cao thấp sao ngươi dám học lén kiếm pháp của gia tộc nam Cung hả sung jun đáp trả thay vì trách ta thì lẽ ra ngươi nên tự trách mình vì đã không làm cho nó khó bị sao chép học lén hơn đi mới nhìn ngươi thể hiện một lần mà ta đã sao chép được thì liệu đó có phải lỗi của ta không hả lỗi của người là đã không phát huy hết được kiếm pháp của gia tộc nam cung mà thôi nghe những lời chế nhạo của sung hun nam gông húc như phát điên hắn điên cuồng lao đến tấn công nam chính nhìn bộ dạng của đối phương sung jun nghĩ thầm thật đáng kinh ngạc kiếm pháp thuật khinh công và cả chuyển động không theo quy tắc của hắn đã thay đổi rồi nhưng người có mơ chắc cũng không nghĩ ra là bây giờ ngươi đang dạy cho ta một bài học cao cấp đấy ta sẽ học nó thật kỹ để dành lát nữa sẽ cho ngươi một bài học nam gông húc dơ cao tay lên trời chịu gọi luồng khí tím. hắn hô lớn chiến đấu mạnh mẽ ngay lập tức luồng khí trong tay hắn được bộc phát phóng đại nam chính quan sát một hồi anh chậm chậm xông về phía đối phương mà không hề lo sợ những luồng khí tím mạnh mẽ cản bước hệ thống hiện thông tin chiêu thức của nam gông húc đặc tính chiến đấu mạnh mẽ là tạo ra một lãnh địa chiến đấu trong bán kính 30 mươi m tất cả mọi người ngoại trừ han sung jun và nam gong húc đều bị cấm vào lãnh địa chiến đấu vây được sung jun trong lãnh địa mình tạo ra nam gong húc tự đắc ra mặt bắt được ngươi rồi đồ khốn kiếp chưa kịp động tới một sợi tóc của nam chính nét mặt họ nam bỗng tái đi quanh người sung jun lúc này là làn khí đỏ rực anh nói với tên kia người có biết người trên trái đất gọi việc ngươi vừa làm là gì không là gậy ông đập lưng ông đó hay hay nhìn luồng khí đỏ bay về phía mình nam gong húc cau mày hỏi đã học võ rồi mà còn sử dụng cả ma thuật sao lãnh địa lúc này quả nhiên tác dụng ngược không những không phát huy tác dụng mà còn giúp sung jun gia tăng hiệu quả chiêu thức dù đã cố gắng rất nhiều nhưng mam gông húc vẫn không tránh được việc bị đả thương thân thể bị hất lùi về sau tên này tái mặt đôi mày khẽ cao lại lúc này hắn mới phát hiện ra mình đã đập lưng vào chính lãnh địa bản thân tạo ra nam gông húc tức giận hết lên chết tiệt hệ thống gửi thông báo đến sung jun người dùng cưỡng chế phá giải đặc tính của chiến đấu mạnh mẽ thấy lãnh địa mình vất vả tạo ra phá giải dễ dàng như vậy Nam Gông Húc chỉ biết dương mắt nhìn. Bản thân hắn chính là căn cơ gián tiếp hỗ trợ Nam chính phá giải lãnh địa. Nam Gông Húc bị hất bắn người xuyên thủng lãnh địa, kéo lê một đoạn dài trên mặt đất. Sung Jun cũng thoát ra ngoài đáp xuống trước mặt đối phương. Anh nói với tên kia, chắc ngươi không nghĩ thiên tài võ học như ngươi rồi cũng có ngày này nhỉ? Người tên Nam Gông Húc bỗng run lên bần bật, hắn ngoác miệng bật cười ha ha. Nam chính nghĩ bụng, cái gì vậy? Hắn đột nhiên phát điên à? Nam Gông Húc ôm mặt vừa cười vừa lên tiếng, thú vị lắm, không biết ngươi đã làm thế nào nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà ngươi học được các loại võ công và trở nên mạnh mẽ đến mức này điều đó làm ta vui quá đi người có thể dùng thêm cả ma thuật điều đó nó cũng làm ta thật kinh ngạc đấy ta công nhận ngươi đất mạnh người nghĩ ta sẽ cứ như vậy mà để ngươi làm điều đó sao lời vừa dứt hắn nắm chặt viên đá tím trong tay đồng thời nhổ huyết từ trong miệng vào mặt đá luồng sức mạnh từ viên đá tỏa ra dữ dội trói rọi một vùng hệ thống hiện thông tin của viên đá trong tay nam gông húc đã xóa hình phạt khiêu chiến tầng a trừ Dùng viên đá này để gia tăng các chỉ số bị giảm và phá bỏ các giới hạn kỹ năng do hình phạt khiêu chiến ở tầng thấp hơn. Nam Gông Húc tiến lại gần Nam Chính, hắn tháo sợi dây buộc tóc ra nói, "Ngươi có bao giờ tò mò, muốn biết tại sao ta lại được gọi là Thiên Long kiếm không?" Nhìn con rồng tích tự từ luồng khí tím đang ngự trên đầu tên Gông Húc, Sung Run cười nhạt nghĩ bụng, bỏ mẹ rồi. Nam Gông Húc tiếp tục khoe khoang, "Kiếm khí cường hóa không phải thứ mà một tên thấp kém như ngươi có thể nhìn thấy thường xuyên đâu. Coi như đây là một vinh dự cho ngươi." Đối mặt với sức mạnh khủng khiếp như thế, Sung Run có đôi chút hoảng loạn anh nhớ lại lời bách xeo hoa từng nói ta đang nói đến cách sử dụng khí hay cách khác là cách dùng phép thuật dùng yểm lên kiếm của ngươi kiếm khí là kỹ thuật thêm vào các đặc tính tùy theo từng loại kiếm ví dụ như hỏa thuật là một thuộc tính mà ngươi có thể thêm vào một trong các đặc tính kiếm thuật nhưng đó chỉ là bước đầu và cường hóa kiếm khí là giai đoạn tiếp theo là một loại kỹ năng tối thượng có thể cho phép người dùng linh hoạt sử dụng các pháp thuật nguyên tố khác nhau xung quanh để vận dụng vào tấn công vừa nghĩ tới đây nam gông húc đã phóng con rồng về phía nam chính sung run vội vàng né sang một bên tránh bị đả thương anh thầm nghĩ có thể thấy được cường hóa kiếm khí sớm như thế này. Mình đã không nghĩ rằng nó lại mạnh đến thế khi chỉ nghe qua lời giải thích, đúng là một kỹ thuật điên rồ. Kiếm khí chém ra liên tục và ngày càng nhiều, kiếm mình rất khó tiếp cận hắn. Còn chưa nói đến khả năng di chuyển linh hoạt của kiếm khí được cường hóa nữa, thật là nguy hiểm quá mà. Nó như thể là thanh kiếm biến thành một con rồng sống có linh hồn vậy. Anh gồng hết sức chống đỡ nhát kiếm khí của đối phương, đến mức tay nổi lên những đường gân xanh rõ rệt. Sau một hồi chống cự, tạm thời nam chính vẫn được đảm bảo. Anh rơi vào trầm tư, mình đã nghĩ tên này cùng lắm là mạnh hơn huyết tộc thôi ai ngờ lại mạnh đến nhiều này khai sáng kiếm khí mình đã cảm nhận được nó khi nghe sư phụ bạch hạc dạy nhưng mình cảm giác như các võ giả đã bỏ qua giai đoạn mấu chốt này có thể trong quá trình khai sáng của họ có gặp nhiều khó khăn do đó họ đã không lĩnh ngộ được tên khốn này mạnh quá nam gông húc sau đồn đánh đứng sừng sững trước mặt nam chính hắn dương kiếm khiêu khích anh khi phách lúc nãy của ngươi đâu hết rồi sung run cười nhạt nghĩ bụng đáng nhẽ từ đầu mình nên tung hết sức dứt điểm hắn luôn mới phải chết tiệt mình chỉ muốn học hỏi một cách nhẹ nhàng sau đó mới hạ gục hắn giờ thì mọi chuyện sẽ phức tạp đây kích hoạt thượng huyết công pháp sung Jun nhắc nhở đối thủ chuẩn bị đi ta sẽ đánh với ngươi toàn lực nam gông húc hiên ngang thách thức cố lên nhé tên khốn hai bên cứ thế trực diện lao đến tấn công lẫn nhau nam chính tung ra bạch chiết hư không làm nhiễu loạn trạch hướng kiếm khí của gông húc tên kia tức giận hét vào mặt sung Jun. ngươi còn đi học trộm kiếm thuật ở nơi nào khác nữa sao hả cả nỗ lực này của người đều vô dụng trước kiếm khí cường hóa mà thôi sung jun lẳng lặng kích hoạt kỹ năng tập trung chiến đấu người chơi tập trung đến 20x. Anh dịch chuyển với tốc độ bàn thờ, thoáng chốc đã xuất hiện ngay sau lưng đối thủ. Anh nắm chặt thanh kiếm trong tay nhắm vào gông húc mà tấn công, trong đầu suy nghĩ, tốt rồi, đã luồn ra được phía sau hắn, giờ thì. Nam gông húc đã sớm phát hiện ra nam chính ở sau lưng mình, hắn ta nhanh chóng né được đòn tấn công của Sung Jun. Nam chính đánh hụt theo đà lao thẳng xuống đất. Thân thể nội thương nghiêm trọng đến mức thổ huyết, bản thân Sung Jun cũng cảm nhận được nội công của mình đang hỗn loạn. Vừa ngước mặt lên, kiếm khí của Nam gông Húc đã đuổi tới, Sung Jun tức tốc tránh né bằng cơ chế dịch chuyển linh động của mình. Chờ đến thời cơ thích hợp, anh liều mình phản công ngược lại. Anh tự hỏi trong lòng, kiếm khí cường hóa của hắn vừa mới dung hòa vào bạch chiết hư không ư? Hết cách, anh đánh liều kích hoạt kỹ năng nhược huyết. Anh nhịn đau đáp trả đòn đánh của đối phương, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Nam Gông húc do chân đá mạnh vào bụng, Sung Jun bắn mình về phía sau bay một đoạn dài, sau đó đập mạnh người vào mỏm đá, anh đau đớn thổ huyết liên tục. Nhân cơ hội này, Nam Gông húc nhanh chân thừa thắng xông lên. Hắn cười hả dạ nói lớn, chết đi! Sung Du nhất quyết không bỏ cuộc. Anh giơ hai tay che chắn, gồng hết sức lực chống đỡ. Sau một hồi hỗn loạn, máu với nước trên bãi đá hòa làm một. Từ trong đống đổ nát, Nam Chính chống tay đứng dậy với thân thể đầy thương tích, Nam Gông Húc tỏ ra ngạc nhiên, "Nhà ngươi vẫn còn đứng được à?" Sung Dung thở hồng hộc mệt nhọc trừng mắt nhìn đối phương đắc thắng. Gông Húc nói tiếp, "Ta cũng có chút ngạc nhiên đấy, không ngờ là ngươi có thể đấu với ta cho đến giờ phút này. Nhưng giờ thì kết thúc tại đây thôi, ta đã rất là vui." Han Sung Hun. Sung Dung cầm chặt thanh kiếm nghiến răng rít lên từng tiếng, sau mọi nỗ lực để đến được ngưỡng sức mạnh này ngươi nghĩ là ta bị ngươi rất dễ dàng đến thế à anh chủ động tấn công sử dụng kỹ năng khiên phản đòn giải phóng tất cả sát thương tích tụ khi hai luồng sức mạnh của hai bên va vào nhau một luồng sáng trói mắt bộc phát nam gông húc vẻ mặt chắc thắng tiến công hắn đâm kiếm xuyên qua ít hầu của nam chính nở một nụ cười gian manh đứng là cái biểu cảm này rồi bay đầu nhé quả nhiên đầu sung run đã bị chém đứt lìa khỏi xác nhưng với hào quang nhân vật chính hệ thống đã tự động kích hoạt kỹ năng hấp hối vô hiệu tất cả sát thương chí mạng gây nguy hiểm tính mạng tất cả các giác quan được khuếch đại trong khoảng thời gian ngắn và tất cả các kỹ năng sẽ có độ thông thạo đến mức tối đa thời gian sử dụng lại là một tuần đầu của sung dung tự giác quay lại thân thể các mối dây thần kinh dần dần hồi phục trở về nguyên trạng sung dung lấy lại ý thức anh nghĩ thầm hấp hối một phần thưởng kỹ năng mình được nhận ở thử thách tầng 12. khoảnh khắc mình nhận sát thương chí mạng tính mạng nguy hiểm cấp thì sát thương sẽ bị đảo ngược không ngờ phải sử dụng trong tình cảnh này nhìn anh lành lặn đứng trước mặt mình nam gông húc như không tin vào mắt mình thốt lên cái gì sung jun vẫn tiếp tục trong dòng suy nghĩ tầng 12 còn một phần thưởng nữa anh quyết định liều mình sử dụng vương niệm cho của cổ vương kỹ năng độc nhất ma thuật kích hoạt trong khi sử dụng vương miệng của cổ vương tâm trí người sử dụng sẽ bị lu mờ quyền năng tâm tượng bàn thạch kích hoạt sung jun tự nhủ với lòng chơi tất tay thôi nào thông tin chi tiết về chiêu thức vương niệm cho của cổ vương mị lực cộng 30%, mươi vương niệm làm bằng cho của một đế vương cổ đại tôn thờ thần bóng tối khi trang bị tâm trí người sử dụng trở nên không ổn định và vương niệm cho sẽ nhanh chóng tan biến theo từng phút đổi lại có thể sử dụng ma thuật tùy ý cho đến khi vương niệm cho biến mất hoàn toàn khi chiêu thức được kích hoạt cũng là lúc lũ quái vật trỗi dậy nam chính nói với chúng mà là lệnh cho các ngươi chư hầu của ta nghiền nát hắn lời vừa dứt đám quái vật nháo nhào bao vây tấn công nam gông húc nam gông húc nghiến chặt răng tự hỏi tên khốn nhà ngươi còn thuật chiêu hồn nữa sao ngươi không bao giờ có thể đánh bại ta với cái thứ ma thuật vớ vẩn này hắn nhanh chóng phá hết vòng vây là đám quái vật đưa tay về phía nam chính với ánh mắt thù hận tiếp đó bóp chặt lấy cổ anh thách thức để xem ngươi còn hồi sinh được nữa hay không. Sung Jun bỗng bình tĩnh đến kỳ lạ, mặc dù lưỡi kiếm đã tiến sát mặt nhưng anh vẫn không hề có chút phản kháng. Vết thương nhỏ trên mặt của tên Nam Gông Húc khi đó đã lan rộng khắp mặt, bản thân hắn cũng cảm nhận được bất thường, tên này trừng mắt gào lên, cơ thể của ta, ngươi đã làm gì ta? Sung Jun nhẹ nhàng kéo tay hắn ra khỏi cổ mình. Anh nói với tên kia, ta nói với ngươi rồi, rằng cái vết sẹo đó sẽ ám ngươi đến lúc chết. Lời vừa dứt, con quái vật phía sau lưng Nam Gông Húc đã há rộng miệng đập mạnh vào người hắn loạt ký ức của nam gông húc như được tua lại thời bé hắn liên tục phải nghe những lời chỉ trích từ chính người cha ruột đến động tác cơ bản cũng không biết sao tộc nam gông lại đẻ ra được một đứa ngu dốt như nó chứ nó có thật sự là máu mủ của ta không hả khi đó bản thân anh ta chỉ biết Rú rú ngồi một góc trong lòng tự nhủ ta chỉ thích vung kiếm vậy thôi ông nội từng dạy anh ta trước khi học theo bất kỳ động tác nào người ta phải luyện đường kiếm trước ông ta thậm chí còn khen gông húc quả là một đứa trẻ thiên tài đó là lần đầu gông húc được gặp ông mình sau đó được ông đệ nhất kiếm đương thời nuôi dạy vì thế càng ngày kiếm pháp của anh ta càng bạo phát khi có chút thành tựu hắn phân khích trở về nhà khoe với cha cha con đã xử lý hết lũ khốn huyết giáo giả vờ tới dung ngoạn rồi cha nhìn xem con trai của người đã mạnh tới mức này rồi đáp lại sự mong đợi được tuyên dương của gông húc cha hắn lý với giọng ghét bỏ mấy thứ sâu xí đó đi sao dạo này ngươi cứ chén giết mãi thế dành chút sức lực mà tu tâm dưỡng tính đi nếu không muốn biến thành một con quái vật khát máu khi đó hắn đã bất lực đến ỏa khóc giây phút nhớ lại Nam Gông Húc vẫn rơm rớm nước mắt vì những chuyện bất công bản thân từng trải qua. Hệ thống gửi thông báo đến Nam Chính, đã tiêu hao toàn bộ sức chống chịu của Vương Miện cho tàn của Đế vương cổ đại, Vương Miện cho tàn của Đế vương cổ đại đã bị hủy. Đám quái vật còn sót lại cũng tan xác biến mất. Nghe tiếng nấc của Gông Húc, Sung Jun có chút giật mình. Anh tiến lại gần phía Nam Sung Húc hỏi, "Ngươi vẫn còn sống à?" Gông Húc thoi thoi nói, "Mau kết liễu ta đi." Han Sung Jun, Sung Jam trầm ngâm một hồi nhìn đối phương. Anh nói với Gông Húc, "Chẳng phải rất tú vị sao, theo lẽ thường ta và ngươi sẽ chẳng bao giờ gặp mặt." nhưng hai người từ hai thứ nguyên khác nhau chúng ta lại chiến đấu thế này vừa khó khăn lại vừa đau đớn nhưng nực cười là ta còn nghĩ chuyện này thú vị hơn ấy chứ nếu hai ta là bạn chúng ta đã có thể vui vẻ cùng tiến lên ta đã nghĩ vậy đấy nam gông húc hét lên tên khốn nhu nhược ta kể ngươi một chuyện hay nhé lý do ta không leo tháp nữa mà xâm chiếm thứ nguyên này không phải chỉ vì thích giết ngươi đâu sau khi có được thánh lực ta trở thành kẻ thù của vài vị thần còn bị đe dọa tới tính mạng những kẻ được chọn không tránh khỏi phải dùng đến thánh lực để chiến đấu và khi đó họ phải đối mặt với những vị thần ở muôn hình vạn trạng. Ngươi cũng vậy, cũng sẽ sớm như ta thôi, nhưng nếu ngươi còn leo tháp với cái tinh thần ngu ngốc đấy, dù có thánh lực, ngươi cũng không thể cản các vị thần hủy diệt trái đất của mình đâu. Sung Jun phản bác, không, không có chuyện đó đâu, những kẻ hủy hoại nguồn cội của ta đều sẽ bị chính ta tiêu diệt, rút lời, anh kích hoạt kỹ năng huyết chân truy giả. Dứt khoát xuống tay Tiễn Nam gông hút về trầu trời. Âm thanh thông báo liên tục vang lên, chúc mừng bạn đã vượt qua tầng thứ 14 của tháp thí luyện, phần thưởng là giày phong linh a cộng đã được chuyển tới kho đồ của bạn bạn đã nhận được phần thưởng 10.000 điểm bạn đã nhận được phần thưởng 4.000 sp do đánh bại được một thách thức giả mạnh hơn thông báo bạn nhận được phần thưởng bổ sung bạn đã nhận được 4.000 sp phần thưởng là phá kiếm a cộng đã được chuyển ti kho đồ của bạn vui lòng di chuyển đến phòng chờ các yếu tố cơ bản để tạo tác thần thoại đã có đầy đủ quyền năng thánh lực đã được kích hoạt mạnh mẽ đang tính toán thần thoại dựa trên kết quả thực tế và đức tin của các tín đồ sung hun thầm nghĩ lại có thêm một thần thoại mới thông báo tiếp tục được gửi tới thần thoại chiến binh khiêu chiến đã hoàn thành thần thoại chiến binh khiêu chiến đang tích lũy thần lực từ giờ hiệu ứng bức khuất ràng buộc với chế ngự thần lực của thách thức giả han sung jun từ giờ hiệu ứng đảo ngược ràng buộc với chế ngự thần lực của thách thức giả sung jun hấp thụ linh hồn của thách thức giả nam gong húc độ thông thạo tăng bốn bảy độ thông thạo thuộc tính độc nhất chiêu hồn đạt một trăm chiêu hồn b thuộc tính độc nhất chiêu hồn đã tăng một cấp chiêu hồn a sung jun trầm tư khi thách thức giả của dị giới chết đi thân xác của họ luôn tan biến khi hình phạt xâm phạm trái tầng không còn liệu họ có biến mất không Hệ thống cập nhật hiệu ứng của chân thiên huyết ma kiếm rút máu đã kích hoạt, đã hấp thu máu của thách thức giả nam gông húc. Do đó các vật phẩm thăng lên cấp A, hấp thụ máu của thách thức giả nam gông húc, đặt kỹ năng ghi khắc cường hóa lĩnh hội tại vị trí hút máu độc nhất. Xung run mừng thầm trong lòng, mình nhận được đồ tốt rồi, lại có thêm một thuộc tính cho hỏa kiếm. Còn quần áo không thể nào lấy lại được, chắc phải về trái đất mua rồi. Hệ thống hiển thị quản trị viên thiết huyết quân vương nói rằng cô ấy có một bộ giáp tốt muốn tặng cho khế ước giả của mình. Quản trị viên Bạch Hạc Kiếm sư nói rằng phương thức chiến đấu của Khế Ước giả phù hợp với áo choàng võ sư hơn. Nhận được tin, Sung Hun khẽ mỉm cười vui vẻ. Đi được một đoạn, Sung Jun bắt gặp một ngôi nhà. Anh trầm trồ thốt lên, "Oa, trông giống nhà của ngài ấy thật." Vừa mở cửa ra, Thiết Huyết Bạo Vương đã đợi sẵn anh ở bên trong, cô ta cất giọng khen ngợi, "Làm tốt lắm Han Sung Jun, lâu rồi không gặp. Chúc mừng ngươi đã vượt qua một ngọn núi lớn, đây là quà dành cho ngươi." Nhìn chiếc vòng ngọc trong tay Thiết Huyết Bạo Vương, Sung Jun tỏ ra khá ngạc nhiên. Anh hỏi cô, ngài nói sẽ tặng tôi bộ giáp cơ mà thiết huyết bạo vương giải thích khi ngươi yểm chút mà lực lên chiếc vòng này tự động sẽ có giáp cho ngươi mặc lần đầu thì ra ngoài tháp mà làm cho chắc sung jun đáp lại cảm ơn ngài tôi sẽ dùng nó thật tốt xong việc chỗ thiết huyết bạo vương sung jun liền đến tìm bách xeo hoa thấy bách xeo hoa sung hun kính cẩn chào hỏi sư phụ bách xeo hoa đáp lại sung jun ta tưởng ngươi sẽ tới tìm ta trước chứ không ngờ ngươi lại tới tìm nữ nhân đó ta thất vọng đấy nhé sung jun nhỏ giọng dỗ dành mong ngài bớt giận thư sư phụ nghe hai tiếng sư phụ bếp xeo hoa càng thêm hậm hực cô lên tiếng muốn xin phép làm một điều ta muốn cắt tóc cho ngươi vừa nói mặt cô vừa đỏ bừng lên sung run nghe được yêu cầu có chút hoảng loạn cái gì ngài không biết bốc thuốc với cắt tóc là hai việc phải tìm người trong nghề à không được ngài còn chẳng có dụng cụ gì bếp xeo hoa rút kiếm ham dọa có bạch kiếm thất thuật là đủ rồi người mà động đậy là bị thương đấy đứng im đi sung run vội giơ tay hoãn binh khoan mọi cản trở của anh đều trở nên vô nghĩa bếp xeo hoa vẫn là đè anh ra làm theo ý mình nhìn bộ tóc mới trong gương, Sung Jun phải thốt lên, "Oa, ngài tài hoa quá đấy chứ, tôi thích nó. Bách Xeo Hoa cười ngượng ngùng thở phào, may thật. Cô đẩy Sung Jun ra một góc nói, Sung Jun, đây là vật phẩm sẽ giúp ngươi mặc áo choàng võ sư dễ dàng hơn, ra ngoài tháp mà mặc nhé. Chúc may mắn nha. Nhìn bộ dạng của Bách Xeo Hoa, Sung Jun tự hỏi, cô ấy bị sao vậy? Có gì đáng nghi lắm. Cứ thế anh bước vào phòng chờ tầng thứ 10 năm, hệ thống bắt đầu hoàn thiện, lệnh nhiệm vụ đã mở. Từ giờ thách thức giả có thể nhận một số nhiệm vụ từ quản trị viên nhiệm vụ thay thế cho thí luyện cá nhân sẽ dựa vào tiểu sử của quản trị viên nhiệm vụ thay thế cho thí luyện cá nhân sẽ dựa vào tiểu sử của quản trị viên nếu hoàn thành bạn có thể nhận được phần thưởng từ quản trị viên đã giao nhiệm vụ đó tuy nhiên mỗi tầng chỉ được phép nhận một nhiệm vụ nhìn thông tin trên bảng hệ thống sung run thẩm mỹ nhiệm vụ hóa ra lý do các quan trị viên đối xử với mình tốt thế là vì họ muốn thuê mình làm nhiệm vụ giờ có nhiều thứ phải làm quá phải nghĩ từ từ trước tiên là xem thần thoại mình mới nhận được hệ thống hiện thông tin tra cứu thần thoại chiến binh khiêu chiến đã kích hoạt hiệu ứng bức khuất làng buộc với chế ngự thần lực khi kích hoạt hiệu ứng bất khuất cơ thể có thể phát lực tối đa ở mọi hoàn cảnh hiệu ứng đảo ngược ràng buộc với chế ngự thần lực khi kích hoạt hiệu ứng đảo ngược bạn nhận được búp nhiều hơn bất lợi trong cuộc chiến khóe miệng sung run bất giác cong lên anh suy nghĩ hiệu ứng trừ tà mình nhận được từ thần thoại kẻ diệt trừ ma cà rồng khi trước còn hạn chế còn chiến binh khiêu chiến lại thực tế hơn nhiều và lại còn dị năng bổ sung vào chiêu hồn cấp a nữa nhìn thông tin về chiêu hồn cấp a anh tự hỏi thế này là sao dù có kích hoạt thì cũng chẳng thay đổi gì anh dự đoán việc này có liên quan tới tử thần. Xung Jun lướt sang thông tin khác trên bảng hệ thống tự chấn an, không biết nữa, cứ để thời gian trả lời vậy. Thông tin tiếp theo là về phá thiên kiếm, lực chém cộng 10%, sát lực cộng 10%, tốc đánh cộng 10%, sát thương ma thuật cộng 10%. Thanh kiếm cường hóa chỉ phục vụ mục đích duy nhất là hủy diệt thiên giới, càng hủy diệt những thứ khó hủy được nó lại càng cường hóa. Khi có ma lực hiệu ứng độc nhất phá thiên sẽ kích hoạt, khi đó thanh kiếm sẽ nhận được thuộc tính hủy diệt. Mỗi lần xuất hiện kiếm đều mang theo nhiều sát lực cũng như ma lực hòa quyện vào nhau khi độ thông thạo của thanh kiếm đạt cao nhất hiệu ứng độc nhất kiếm cảm sẽ kích hoạt khi đó nó sẽ được thêm vào một kỹ năng có lợi với chủ nhân thanh kiếm kỹ năng đó luôn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại sung Jun thầm nghĩ phá thiên có vẻ rất tương thích với kiếm khí và kiếm cảm giờ đang không bị giới hạn kỹ năng do đó nó có thể phát triển tùy theo năng lực của người dùng những hiệu ứng này thêm vào quá là tốt đi hệ thống bổ sung thêm thông tin do đánh bại được một thách thức giả mạnh hơn thông báo bạn nhận được phần thưởng bổ sung nam chính suy đoán hẳn vì mình đã thắng được nam gông húc kẻ mạnh hơn độ khó của thí luyện vừa cầm phá thiên kiếm trong tay một loạt thông tin đồng loạt hiện lên bạn đã đạt tới cảnh giới hợp nhất với kiếm hiệu ứng độc nhất của phá thiên kiếm kiếm cả đã được kích hoạt bạn có thể biến hiệu ứng độc nhất của một loại kiếm thành kỹ năng của mình đã lựa chọn xong kỹ năng kiếm cảm đã hoàn toàn được hấp thụ số lần dùng kiếm cảm còn lại một phần hai sung run mỉm cười thích thú a wow, có tác dụng thật này mình đã dùng kiếm cảm để hấp thụ thêm hiệu ứng sau có kiếm cả mình đã có thể học được ba kỹ năng nữa rồi sau vài thao tác hiệu ứng độc nhất của phá thiên kiếm kiếm cảm đã được kích hoạt bạn có thể biến hiệu ứng độc nhất của một loại kiếm thành kỹ năng của mình. Đã lựa chọn xong, kỹ năng phá thiên kiếm A cộng đã hoàn toàn được hấp thụ, số lần dùng kiếm cảm còn lại không trên hai. Hiệu ứng độc nhất của phá thiên kiếm, kiếm cản đã hoàn toàn cạn kiệt, hiệu ứng bậc nhất của phá thiên kiếm kiếm cả đã hoàn toàn tiêu tan. Xung Jun cười đắc chí, giờ mình đã thông thạo kỹ năng phá thiên trong phá thiên kiếm rồi, do đó mình có thể dùng nó mọi lúc nếu cần. Bên cạnh đó, rất nhiều chỉ số của anh cũng được hệ thống thông báo tăng lên do hấp thụ HNF ma của thách thức giả nam gông húc dị năng của bạn liên tục được cường hóa, sức mạnh tăng 4, nhanh nhẹn tăng 4, thử lực tăng 6, ma lực tăng 7, chống chịu tăng 4. Dù tăng lên rất nhiều nhưng bản thân Sung Jun vẫn chưa thực sự hài lòng, anh than vãn, không hấp thụ thêm kỹ năng nữa được ư? Tiếc quá. Đang chăm chú xem thông tin trên bảng hệ thống, đột nhiên tiếng của Li Ha truyền tới, "Trời ạ, à, đáng ra khi về tháp ít nhất cậu cũng phải nói với tôi chứ, dù cậu không phải người thường thì ta vẫn đồng hành cùng nhau mà." Sung Jun đáp lại, "Ngày mới là người đáng lo nhất khi đi Nhật ấy, lần sau nhắn thế vậy, xong chuyện, Su Dung nhanh chóng lướt qua một tin khác, một thông tin kiếm anh vô cùng để tâm. Trên bảng là tin nhắn của Bách Duyên Hoa ở tầng 9, Sung Jun, tôi không biết có chuyện gì trong tòa tháp nhưng tôi có một vài tin tức, những người leo tháp đến từ dị giới đã xuất hiện. Đó là một leo tháp giả đã gây ra cuộc đại thảm sát ở London, Sung Jun tự hỏi, một cuộc xâm lược đến từ chiều không gian khác sao? Anh nhớ lại lời tên Nam Gông Húc từng nói trước khi ngủ, ngươi sẽ không bao giờ ngăn cản được những vị thần hủy diệt trái đất này đâu. Càng nghĩ, Sung Jun càng nghiến chặt răng chửi thề trong lòng. Phía tòa tháp, dãy số kỳ lạ cứ liên tục xuất hiện lặp đi lặp lại những luồng khí mang theo lôi điện bay trên không trung một cách kỳ quái khi rơi gần xuống mặt đất trong những vòng tròn đó lần lượt hiện thân những con quái vật ghê rợn chúng thi nhau lao xuống mặt đất nhằm những chỗ có người dân mà đổ bộ sau đó điên cuồng cắn xe tấn công họ sau sự kiện chấn động ấy một ngày hiệp hội thợ săn nhanh chóng tổ chức buổi họp khẩn cấp cho mọi người xem video những gì đang diễn ra tại tòa tháp người đại diện nói với mọi người video cho thấy tình hình của london sau đợt tấn công ngày hôm qua mọi chuyện bắt đầu thi một quả cầu đen bí ẩn xuất hiện trên bầu trời ngay sau đó cuộc tàn sát đầu tiên những sinh vật ma quái đã đột nhiên biến mất sau đó quả cầu đen chết chóc đó chưa có chuyển biến gì và vẫn im lặng cho tới tận ngày hôm nay nhưng qua hôm nay quả cầu đen bí ẩn đó đang nhanh chóng to lên và có khả năng là một cuộc tàn sát thứ hai sẽ xảy ra với một loạt quái vật xuất hiện từ đó để ngăn chặn thảm họa khốc liệt đó chúng tôi tin rằng tất cả các thợ săn của hàn quốc sẽ đều hợp sức vì chính nghĩa một thợ săn trong đám người ngồi dưới thắc mắc hiệp hội thợ săn hàn quốc lại năng nổ thế hồi trước mấy người còn ngăn chặn các thợ săn tới giải quyết vụ việc ở shinjuku cơ -ma. người đại diện cứng họng ấp úng đáp cái đó là vì làm thế có lợi hơn giọng nói sung jun vang lên khiến tất cả mọi người chú ý vị thế của hàn quốc sẽ được nâng lên sau vụ shinjuku làm như vậy sẽ giúp hiệp hội thợ săn hàn quốc thu được rất nhiều lợi nhuận nhìn đống kiếm sau lưng anh đám đông xôn xao bàn tán ma kiếm chẳng phải đó là ma kiếm từ vụ shinjuku sao đúng là cậu ta đấy cậu ta chỉ thay đổi kiểu tóc thôi khi mọi người giải tán sung jun đến bắt chuyện với lee ha jeon cũng lâu rồi nhỉ xin lỗi vì đã leo tháp một mình mà không nói với cô nhé lee ha đáp không sao ít nhất thì giờ tôi cũng biết rồi từ giờ hai ta hãy hành xử với nhau như những người đồng hành nhé nhưng mà vũ khí của anh đâu sung jun đáp à ở trong đó li ha dương nghe vậy tự hỏi trong đó ư đột nhiên một người nói lớn cắt ngang đoạn hội thoại giữa hai người những người ở đây ai tình nguyện hỗ trợ trong vụ cánh cổng ở london vui lòng đi theo hướng này để lên phương tiện di chuyển chúng tôi rất mong có nhiều người tình nguyện tham gia sung jun liếc mắt nhìn li ha dương gọi với cô lại chúng ta đi thôi li ha dương ké tay anh ngăn cản không lần này thì không cần đâu cô dẫn anh đến lên tầng thượng vừa đến nơi đã có rất nhiều người mặc vest đen ở đó ha -dân giải thích vì tôi cũng đã có thêm vài trang bị trong lúc leo tháp tôi đã học được nhiều phép thuật điều khiển không gian phụ rồi để học được cũng khá vất vả đấy miễn là có người hỗ trợ thì tôi có thể dịch chuyển tức thời tới đó ngay lập tức với lại tôi có cả sự chấp thuận của bên hiệp hội nữa rồi nghe đến việc dịch chuyển tức thời mà sung run không khỏi hoài nghi nhân sinh hệ thống bỗng hiện lên thông báo ta được chọn làm mục tiêu cho ma thuật hỗ trợ dịch chuyển tức thời bây giờ bạn sẽ được dịch chuyển tới điểm được chỉ định qua dịch chuyển tức thời phía london sau vụ tấn công ngày hôm qua hôm nay các vòng sáng chứa quái vật lại từ mặt đất ngoi lên mọi người hô hào nhau quái vật ma thuật lại xuất hiện rồi cuộc tấn công thứ hai sắp bắt đầu rồi bảo vệ ma tháp đám quái vật nhai răng điên cuồng cắn xé tấn công mọi người người hai mái nói lớn mọi người chỉ cần tập trung vào cánh cổng thôi vì mọi chuyện sẽ tồi tệ nếu lũ sinh vật ngoài hành tinh này tiến vào trong ma tháp đấy đầu nấm gần đố đáp lại dõng rạc. rõ lời vừa dứt con quái vật cũng đã chú ý đến anh ta đầu nấm hoảng hốt bỏ chạy nhưng vẫn bị áp sát đúng lúc đó cổng dịch chuyển tức thời của Li Ha -dơn xuất hiện. Con quái vật tấn công đầu nấm bị hất văng lên cao, sau đó rơi cái rầm xuống đất. Đầu nấm ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa hết bất ngờ, Sung Jun và Li Ha -dơn lại lù lù xuất hiện một cách thần bí khiến anh ta càng kinh ngạc. Li Ha -dơn hỏi đầu nấm, con quái vật ma thuật này là sao vậy? Đầu nấm cúi đầu, tôi xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị được đầy đủ nhân lực. Ha -dơn xua tay nói, không sao đâu, may là chưa có chuyện gì xảy ra. Khi nào thì đợt tấn công bắt đầu, chúng tôi sẽ giúp sức người hai mái tiến gần lại phía hai người cất giọng cảm ơn mọi người vì đã tới giúp vào những lúc khó khăn thế này vì đây là tình huống nguy hiểm nên mong hai người sẽ thông cảm cho chúng tôi vì không thể đón tiếp chú đáo cứ để chỗ này cho chúng tôi hai người hãy tới nơi mọi người đang đứng rồi giúp họ đi anh ta nhắc nhở đầu nấm cậu kia đưa hai người bọn họ xuống bên dưới đi đầu nấm nhanh chóng tuân lệnh dẫn đường cho hai người nam chính sung dung và ly ha dơn theo chân đầu nấm xuống dưới bên dưới hầm rất nhiều thợ săn đã có mặt ở đó nhìn đám người trước mặt sung dung thầm nghĩ lần này chắc hiệp hội thế giới họ còn gửi nhiều thợ săn để tới hỗ trợ hơn nhưng sao bầu không khí và thái độ của các ma pháp sư ma pháp nước anh là sao vậy mọi người bên ngoài đang bục mặt ra chiến đấu trong khi các lãnh đạo cấp cao lại ngồi đây học hành thế này ở đâu cũng vậy david thấy sự xuất hiện của sung jun liền có chút ngạc nhiên ôi trời cậu là ha không ngờ là lại được thấy cậu ở đây thật vinh hạnh khi được gặp lại cậu cậu han sung jun li ha Jun liếc nhìn nam chính hỏi nhỏ anh biết ông ta sung jun tự hỏi trong lòng hả chẳng phải đó là lão sư mình cứu ở tầng 13 à? Anh hỏi David, vậy là quả cầu đen khổng lồ đó có một kết giới làm nó không thể nào bị phá hủy khi hàng trăm pháp sư truyền ma thuật vào đó. Trước đó ông đã gần như thành công phá hủy nó khi nó còn là một quả cầu bé chưa hấp thụ được nhiều ma lực như giờ sao? Và lý do cuộc tấn công lần đầu tiên dừng lại là bởi vì sự va chạm đó sao? Sau đó khi quả cầu hấp thu được nhiều ma lực nó đã to hơn, thì dù ông có làm gì đi chăng nữa thì quả cầu đó cũng không hấn gì đúng không? David nhường chỗ cho nam chính, đứng khép nép một bên kính cẩn cúi đầu đáp, phải, chính là như vậy đấy. Mọi người được dịp xôn xao, không thì tin được là ngài ấy lại giao ra vị trí ngồi đầu bàn cho thách đấu giả đó. Người đàn ông đó là ai vậy chứ? Tôi biết người đó. Chẳng phải đó là thợ săn đã tới Nhật Bản sao? Hai người họ gặp nhau trong khi thí luyện à? Nghe những lời đàm tiếu ấy, David nghĩ thầm. Từ bỏ vị trí ngồi đầu bàn hoặc thậm chí là quỳ gối cũng chẳng là gì cả, miễn là có thể cứu được nước Anh thoát khỏi tình hình nguy cấp này, mấy người có thể không hiểu, nhưng ta hiểu. Ta hiểu chính xác chàng trai này mạnh tới cỡ nào. Ông hỏi Sung Jun, cậu nghĩ cách tốt nhất là gì để đối phó trong tình thế này? Sung Jun mạnh dạn tuyên bố, tôi sẽ phá hủy quả cầu đen đó. David vui mừng xác nhận lại, cậu làm được chứ? Mọi người kinh ngạc thì thầm to nhỏ, nói thế này thì cũng hơi quá, nhưng chẳng phải trưởng lão đang quá vội vàng sao? Tuy nhiên, tôi có một điều kiện, David cau mày hỏi, một điều kiện ư? Ừ. Sung Jun gật đầu nói tiếp, nếu mọi người ở đây thưởng cho tôi phần thưởng xứng đáng thì tôi sẽ phá hủy nó. Đám đông phản ứng gay gắt, nực cười thật đấy, anh nghĩ anh là ai hả? Thâm tâm David cũng cảm thấy cái đó thì có hơi quá rồi ông nói với sung jun tôi phải bàn luận với các đại diện khác đã sung jun liền đồng ý tôi không ngại phải đợi đâu nhưng với tình hình hiện tại thì tôi nghĩ nếu chúng ta cứ chần chừ thêm nữa thì luân đôn sẽ chẳng còn lại gì đâu sung jun tính toán trong tình thế nguy cấp mình cũng có thể hành động mà không cần phần thưởng nhưng mình phải lấy được tất cả những gì có thể xứng đáng với mình chứ david đứng trước cửa sổ nhìn về phía quả cầu đen trầm tư hỏi lâu ông ta đưa ra quyết định được rồi tôi sẽ làm vậy nên làm ơn hãy phá hủy cái thứ chết tiệt đó đi các thợ săn khác vội phản đối, trưởng lão, ông không thể đưa ra quyết định dễ dàng như vậy được. sung jun mỉm cười hài lòng, tôi chấp nhận nhiệm vụ. chiếc vòng cổ của anh cùng lúc đó đột nhiên phát sáng, trang phục trên người anh cũng biến đổi, anh khua vài đường kiếm trước mặt, cửa sổ trước mặt liền bị phá vỡ, thấy anh định một mình xông ra ngoài cửa sổ, li ha -dân vội chạy theo gọi lớn, sung du nhìn vẻ mặt lo lắng của li ha sung jun mỉm cười chấn an cô, anh nói vọng lại, tôi sẽ trở lại ngay thôi. đồng thời lúc đó, hiệu ứng của phong linh hải a cộng đã được kích hoạt sung run dịch chuyển băng băng về phía quả cầu đám người đứng nhìn ra ngoài cửa sổ tỏ ra vẻ hoảng loạn cậu ta gần tới được đó rồi một con người có thể làm như vậy sao đứng trên quả cầu đen sung run cũng phải trầm trồ to thật đấy anh cầm chặt hai thanh kiếm trong tay hệ thống hiện lên thông tin kỹ năng diệt thiên kiếm a cộng độ thành thạo 0%, hiệu ứng cơ bản bạn có thể áp dụng hiệu ứng hủy diệt lên vũ khí bằng cách sử dụng mana khi có hiệu ứng sát thương sẽ tăng cao hiệu ứng chi tiết bạn có thể cắt được ma khí nhưng vật phẩm càng khó cắt thì càng yêu cầu nhiều mana sung Jun vung kiếm lẩm nhẩm tới lúc đi tìm chuột rồi một loạt thông báo truyền đến kỹ năng diệt thiên kiếm đã được kích hoạt giới hạn những vật có thể phá hủy đã được gỡ bỏ sung run dùng hết sức bình sinh đâm mạnh xuống quả cầu đen tiếng ầm ầm kèm theo thú ánh sáng chói mắt truyền tới quả cầu đen đã bị nứt một mảng rộng sung run thầm nghĩ một kỹ năng có thể cắt được tất cả mọi thứ mình có được một kỹ năng tốt đấy anh nắm chặt chui kiếm tiếp đó rút kiếm ra khỏi bề mặt quả cầu vết nứt trên mặt cầu càng ngày càng lan rộng khói bụi mù mịt bốc lên Nam Chính không chần chừ mà nhảy vào trong lõi quả cầu. Hệ thống gửi đến thông báo, bạn đã tiến vào khu vực ma thuật vô định, Sung Jun thắc mắc, khu vực ma thuật ư? Nó là một thứ nguyên khác bên trong kết giới à? Kỹ năng linh nhãn được kích hoạt. Những người không phải là chủ nhân của khu vực sẽ nhìn thấy những ảo ảnh khủng khiếp không thể nào gỡ bỏ bằng kỹ năng. Những người không phải là chủ nhân của khu vực sẽ bị mất phương hướng khiến cho những khả năng liên quan đến giác quan bị phong ấn. Những người không phải chủ nhân của khu vực sẽ phải chịu hình phạt khiến chỉ số của họ giảm 18 điểm. Liếc nhìn những quái vật ảo ảnh đang vây quanh mình, Sung Jun cười nhạt, anh vung kiếm chém loạn xạ thâm tâm thầm nghĩ những ảo ảnh đủ mạnh để gây ra những tác động vật lý lên mình hệ thống hiện lên kỹ năng bàn thạch đã được kích hoạt hiệu ứng gây ra bởi khu vực ma thuật vô định đã được cởi bỏ một phần kỹ năng của bạn được gỡ phong ấn do kỹ năng kháng ma thuật hình phạt giảm 18 điểm chỉ số đã được gỡ bỏ do kỹ năng công phá mạnh mẽ đám quái vật thi nhau chèn ép sung run anh hai tay hai kiếm gồng sức chống trả tiếp đó tạm thời đứng sang một bên anh tính toán có vẻ như bộ đồ có khả năng tái tạo khi mình truyền mana vào nó tiện thật đó bỗng một tên áo tím từ đâu xuất hiện mở lời ngạc nhiên thật để nghĩ có ai có đủ mạnh đó thể xuyên qua khu vực ma thuật của ta trong nghịch thứ nguyên ấy sung Jun lạnh lùng không nói lời nào thẳng tay chặt đứt đầu tên kia trong vòng một nốt nhạc dù đầu đã lìa khỏi xác nhưng áo tím vẫn có thể nói được tuy nhiên tình huống này cũng nằm trong dự tính của ta rồi một luồng sáng chói dọi hiện lên khiến sung Jun không thể mở mắt âm thanh hệ thống vang lên huyền thoại về chiến binh quật cường đã được kích hoạt hiệu ứng thần tích bất khuất đã được kích hoạt hiệu ứng thần tích xoay chuyển tình thế đã được kích hoạt áo tím tỏ ra rất bất ngờ thánh lực nhà ngươi là một tông đồ sao nhưng ta chắc chắn rằng không có một vị thần nào ở trong nghịch thứ nguyên này hết sung Jun không hề phản bác anh nhẹ nhàng đưa tay lên bàn tay tỏa ra hỏa khí hừng hực nhìn chiêu thức của anh áo tím hoảng loạn lắc đầu không thể nào bàn tay của nam chính càng ngày càng tỏa ra nhiều thánh lực một tay anh có thể khống chế được tất cả phân thân của áo tím những phân thân đó dần dần tan biến trong không trung áo tím nói với sung Jun, ngay cả khi ngươi có là tông đồ của thần linh miễn là ngươi đã xâm phạm khu vực ma pháp của ta thì Sung Jun thầm nghĩ, có vẻ như cái đó cũng là giả, mình thắc mắc bản thể thật của tên đó đang ở đâu. Tên kia tiếp lời, ngươi sẽ không thể tránh khỏi cái chết, tinh linh tự bao tấn công. Nhìn đám tinh linh lao đến phía mình, Sung Jun kích hoạt kỹ năng khiên phản đòn. Anh dùng chày đập lia liệu về phía đám tinh linh. Áo tím đứng một bên quan sát đám tinh linh chiến đấu với nam chính. Sung Jun liếc nhìn hắn tự hỏi, hắn ta đang cố kéo dài thời gian chăng? Chưa thức của tên khốn đó khá dễ triệt tiêu, nhưng tất cả chỉ là một cái bẫy thôi, dù phương pháp này có hơi khiếm nhã, nhưng quét sạch nơi này nào anh kích hoạt kỹ năng khiên phản đòn đã tích lũy đủ sát thương nhận và để chuyển hóa thành một đòn đánh duy nhất biết chân linh quỷ kiếm kỹ năng sản cường hóa nghi hoặc đã được kích hoạt kỹ năng hợp quỷ kiến hiệu ứng độc nhất tấn công kép đã được kích hoạt một nhát chém ráng xuống liền khiến tất cả trở nên mù mịt quả cầu đen rẽ gãy từ phía tạo nên tiếng kêu róc rách một hồi lâu sau khói bụi mới dần tản ra nguyên thân của tên áo tím đã hiện ra ngay trước mặt nam chính hắn co quắp toàn thân run bẩn bật hắn hỏi sung run tại sao một con quái vật như ngươi lại ở thứ nguyên này sung Jun ra lệnh cho hắn nhanh lên và xóa bỏ quả cầu bên tuyền này đi ta đang nói đến việc xóa bỏ khoảng không vô định này đấy áo tím tiếp lời quả cầu đen ư chết tiệt ngươi có biết ta đã phải làm gì để tạo ra không gian này không thấy hắn không hợp tác sung Jun đàn kích hoạt kỹ năng huyết thạo thuật đối thủ nhận đòn tấn công sẽ cảm thấy đau đớn gấp hai lần áo tím đau đến mức chân tay quắn quéo lại ngã quỵ xuống đất sung Jun gần giọng quát lên giải trừ nó mau áo tím mạnh miệng nói tên khốn kiếp người có biết ta là ai không sao người cả gan dám làm chuyện này với một người sẽ trở thành đại pháp sư của đế chế tương lai thế càng nói nhiều sung run càng khiến vết thương của hắn nặng thêm anh nói lớn giải trừ đi bấy giờ áo tím mới chịu lắng giọng đợi đã chết tiệt ta không thể ta không thể giải trừ nó đó không phải việc ta có thể làm ta nói thật đấy sung run dùng hỏa long nhãn xác định lời nói của mục tiêu là sự thật anh thăm dò đối phương nói cho ta thứ nguyên quê nhà của ngươi tên và tại sao ngươi lại đến trái đất áo tím cố tình lảng tránh tiên ta có thể là một thỏa thuận không Ta chắc nó sẽ có lợi cho người đấy. Sung run dậm mạnh chân lên lưng áo tím gần giọng im đi và trả lời câu hỏi của ta. Tên kia đau đớn đành thành thật khai báo, ta đến từ Az và tên của ta là Seno. Lý do ta đến thứ nguyên nhỏ bé này, ý ta là trái đất. Ta đến để thu thập đức tin. Nam chính nghi hoặc hỏi lại, thu thập đức tin ư? Seno thăm dò ngược lại, đừng có nói ngươi đến đây mà thậm chí còn không biết về. Nam chính lần nữa dậm mạnh chân lên người Seno nhắc nhở, chẳng phải là ta nói với ngươi đừng có nói những thứ vô nghĩa rồi sao? Seno vội dùng kế hoãn binh, khoan đã. Ta sẽ nói với ngươi, trước tiên nhấc chân của ngươi ra đi đã. Ta đã thấy những ghi chép trong một tàn tích cổ xưa, nó nói những pháp sư hoặc kỵ sĩ có thể phá vỡ được giới hạn của họ thông qua đức tin. Thông qua đức tin của con người, thánh lực sẽ tích lũy trong vòng mana ngươi, và với điều đó ngươi có thể chạm đến giai đoạn vòng tròn thứ sáu một cấp độ cao hơn của ma thuật và trở thành đại pháp sư. Sung Jun hỏi thêm, vậy chẳng phải là sẽ tốt hơn khi nhận đức tin qua việc giúp đỡ mọi người sao? Sen Đồ tiếp lời, sự sợ hãi cũng là một dạng khác của đức tin, ta quyết định việc tàn sát con người sẽ khiến việc tích lũy đức tin nhanh hơn. Nam chính thắc mắc: "Vậy tại sao ngươi lại chọn trái đất?" Sen Đồ giải đáp: "Nó được viết trong văn tự cổ. Thứ bậc của pháp sư sẽ không thể nào tăng bằng thánh lực ở nơi có sự tồn tại của những vị thần khác, đó là lý do ta đến thứ nguyên nhỏ bé này nơi không có vị thần nào cư ngụ." Sung Jun cau mày, tóm lại: "Ngươi tàn sát mọi người chỉ vì thu thập đức tin?" Sen Đồ thừa nhận: "Đúng rồi đấy." Nghe được lời khẳng định chắc nịch của tên kia, Sung Jun tức giận đạp mạnh vào người hắn quát lớn: "Tên điên rồ!" Sen Đồ đau đớn cầu xin: "Làm ơn dừng lại đi." Sung Jun khai thác thêm, câu hỏi tiếp theo có biết gì về thần bằng chứng hoặc thần chiến tranh không? Sen đồ phủ nhận, ta không biết đến hai vị thần mà ngươi đang nói đến. Kỹ năng hỏa long nhã của Sung Jun đã xác nhận mục tiêu đang nói dối. Sung Jun thầm nghĩ, mình chỉ thử hỏi thôi, nhưng hắn ta lại biết, Sen đồ chắc chắn biết về hai vị thần đó. Anh nhắc cổ áo tên kia lên nói, ta hiểu mà, ta chắc ngươi không muốn nói bất cứ điều gì đặc biệt khi đó là thông tin rất quan trọng nhỉ? Anh kích hoạt kỹ năng thuật tra tấn, hệ thống thông báo, kể từ giờ bạn có thể sử dụng kỹ thuật tra tấn một cách dễ dàng hơn thấm nhuần nỗi sợ vào mục tiêu dễ dàng hơn và hiệu quả của kỹ thuật tra tấn tăng 10%. Anh ham dọa Seno, hãy xem ngươi chịu được bao lâu nào. Sung Jun cứ thấy giày vò tên kia, mong chờ câu trả lời thỏa đáng từ hắn. Hắn khẩn thiết cầu xin anh, giết ta đi, dừng việc chữa lành cho ta rồi lại. Sung Jun cắt ngang lời, tại sao ngươi lại khiến cho mọi việc khó hơn trong khi ngươi chỉ cần nói ra là được rồi? Bản thân anh nhận thấy, mình đã học được rất nhiều thứ từ Sendo, thánh lực, ma thuật, thần bằng chứng, thần chiến tranh, ngay cả một ít thông tin về thứ nguyên AZ mình nghĩ đã được 7 tiếng trôi qua từ khi mình đến đây rồi tra tấn trong thời gian dài gây căng thẳng đến tinh thần của mình cơ mà giờ mình hiểu thánh lực là gì rồi đầu tiên sở hữu thánh lực không có nghĩa là trở thành thần tuy nhiên để tích lũy thánh lực chiến binh đến từ võ lâm cần phải mở đan điền của họ và pháp sư cần có thứ được gọi là vòng tròn ma pháp quanh trái tim nó là năng lượng thuần khiết hơn bất cứ thứ gì khác và rất dễ cộng hưởng với ý chí nên dạng cơ bản của mana là thánh lực một điều quan trọng khác nếu bạn tích lũy thánh lực bạn có thể trở nên mạnh hơn nhanh chóng và chạm đến giai đoạn cao hơn nó có thể dễ dàng phản ứng với bất kỳ dạng ý chí khó khăn nào và có thể khiến cho người sở hữu đạt được một cấp độ thành thạo cao hơn khả năng vốn có của họ. Vẫn còn một vấn đề rằng mình không biết cách để sử dụng nó, nhưng mình biết mà không thể tác động thánh lực với kiếm khí được. Có hai cách để tích lũy thánh lực, phân tách và tinh luyện mana từng chút một, cách này sẽ cực kỳ khó và tốn nhiều thời gian cách còn lại là thông qua đức tin, thông qua hai dạng là tôn thờ hoặc sợ hãi. Một khi đủ đức tin thì người nhận đức tin sẽ tích lũy thánh lực thông qua trái tim của họ. Đây là tất cả thông tin mình đọc được từ sen đồ đã nói với anh, có một lời tiên tri, lời tiên tri đề cập đến việc không bao giờ tiết lộ. Một tư tế tôn thờ thần chiến tranh và nói cho ta lời tiên tri, ta thể nó là thật. Theo lời tiên tri thì ta cần phải tìm kiếm thông tin liên quan đến thánh lực trong số những văn tự tại tàn tích cổ. Sung Jun nắm chặt thanh kiếm tức giận nghĩ, thần chiến tranh, nghĩ đến việc hắn ta trực tiếp can thiệp như thế này, đừng như lời thần bằng chứng nói. Mình không biết lý do tại sao một vị thần chỉ được nhắc đến thông qua tin nhắn lại thù địch với mình, nhưng việc thần chiến tranh thù địch với trái đất có thể xác nhận thông qua những thứ hắn ta gây ra trên trái đất nếu chuyện như thế cứ tiếp tục thì cuối cùng thần chiến tranh chắc chắn là kẻ thù của mình thu thập xong thông tin nam chính cũng cho sen đồ tọa nguyện anh hấp thụ linh hồn hắn độ thành thạo liền tăng lên 4,4%. kỹ năng độc nhất của chân huyết linh quỷ kiếm huyết thuật đã được kích hoạt thứ hạng vật phẩm a trừ đã tăng bằng việc hấp thụ sinh lực của thách đấu giả sen đồ thứ hạng hiện tại của vật phẩm đã chạm đến toàn bộ tiềm năng và sẽ tăng từ a lên a kỹ năng khảm bản ngã của linh hồn đã được khắc vào ô chống độc quyền của huyết thuật sau khi hấp thụ sinh lực của thách đấu giả sen đồ sung run trầm ngâm nếu mình muốn chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa để chống lại một vị thần thì ít nhất mình cần phải tăng cường thánh lực của mình sung run ngồi tựa lưng uống trà tại phòng cho khách của giáo hoàng cốc trà trên tay anh còn nghi ngút khói mình nghỉ ngơi bữa giờ cũng hai ngày rồi mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì hết li ha dơ từng cẩn thận dặn anh túi không gian này quý giá lắm đấy nên là dùng cẩn thận dùng sung run vỗ tay xuống cái túi sau lần công phá vừa rồi mình kiếm được thuốc tăng thông thạo kỹ năng thuốc tăng cường năng lực thể chất và sách kỹ năng ngẫu nhiên quá trời vật phẩm luôn mặc dù đối với mình thì như đó không có thấm vào đâu bên phía nước anh chắc chắn cũng không ra về với hai bàn tay trắng đâu anh chiếm ngưỡng khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính lấy được cái gì là họ lấy rồi mấy giàn giáo được lắp ghép cho tiện khám phá bên trong hắc cầu một khi mà họ bắt đầu điều tra thứ đó thì nó sẽ trở thành một món tài sản lớn của nước anh lẽ ra mình nên đòi quyền sở hữu chứ nhỉ thẻ chứng minh thân phận thợ săn của anh đã được đổi từ cấp c lên cấp a sung du nhìn chằm chằm vào nó thợ săn hạng a anh cảm thán hồi trước thì chỉ dám mơ trở thành một thợ săn hạng a Sung Jun chê bai ném mạnh thẻ thợ săn xuống đất, nhưng giờ sao không phải hạng S chứ? Hiệp hội thợ săn gì đâu mà bụng dạ hẹp hỏi. Sau cuộc công phá, hiệp hội thợ săn anh đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp báo, hỏi tôi xem là có muốn nhập quốc tịch anh không, rồi còn cho mấy thứ phiền phức nữa. Ngoài ra thì Hàn Quốc cũng đã giảm thuế cho tôi, để tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp và nhiều thứ mùi ngon khác nữa để dụ dỗ tôi. Nhưng bây giờ, đối với mình mà nói thì, tiền tài, danh vọng trên đời đều không quan trọng. Vì cho dù mình kiếm được bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng bằng không nếu như trái đất này biến mất mục tiêu thực của sự mình nên là tu thân và sức mạnh tuyệt đối để cho dù là thần linh đến đi chăng nữa thì cũng có thể cản được bọn họ tên mục sư kia tiết lộ thánh lực là dạng pháp lực thuần khiết nhất han sung jun tập trung tu luyện nguồn năng lượng màu đỏ tụ lại một điểm nhưng han sung jun không mấy hài lòng đúng như mình nghĩ có làm bao nhiêu lần thì kết quả vẫn y như vậy mặc dù mình có thể làm cho pháp thuật trở nên tinh khiết hơn nhưng không thể nào làm cho nó tinh khiết đến độ biến thành thánh lực được khó quá đi năng lượng quanh người sung dung chuyển thành màu vàng nếu không phải mở quyền năng ân điển của anh hùng thì đừng nói đến việc làm cho nó tinh khiết hơn như bây giờ có khi đến cảm nhận nó mình còn không làm được may mắn là mình đã có thánh lực rồi nên cũng không quá thất vọng anh mở mắt ra mặc dù mình cũng làm được chút ít lúc ở trong lãnh địa hư không nhưng cho dù mình có cố bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể tạo ra kiếm khí hay pháp lực sung run giải trừ trạng thái tu luyện anh ngẫm nghĩ đức tin niềm tin thông qua đó là có thể sử dụng thánh lực bằng ý chí sao chỉ vậy thôi sao là đức tin được bồi đắp giúp tạo ra nền tảng của chiến binh dày dặn kinh nghiệm chiến trận và kẻ hủy diệt ma cà rồng đã giúp kích hoạt thánh lực sao vậy là đúng rồi bây giờ thì mình không thể dùng thánh lực một cách đàng hoàng được sung run kéo lên mũ trùng đầu hệ thống thông báo đã đến giờ quay trở lại tháp thí luyện thôi thì tranh thủ leo tháp rồi tìm cách vậy bạn đã vào tầng 15 của tháp thí luyện độ khó khó chủ đề của thí luyện hiện tại là chiến trận chúng tôi hy vọng sẽ được thấy một kết quả viên mãn đằng sau sự khổ luyện của cậu bên ngoài là tiếng hô hào giết hết lũ khốn tà giáo đã khước từ vị thần bóng tối của chúng ta đi có mấy người không chịu được tiếng hô hào mà cau mày phiền thật chứ làm linh đánh thuê đến từng này năm rồi mà tôi vẫn không thể nào quen được với cảnh tượng này các ngươi nhìn giống người của tà giáo hơn ấy sao dây nơ lại nhận một nhiệm vụ như thế này chứ người trung niên tóc đỏ gạt tấm rèm che cửa sang một bên anh ta gầm lên ngày thằng ngu kia mũ áo sung run bị anh ta túm lấy mau dậy đi sung run còn đang ngơ ngác ừ tóc đỏ hùng hổ chỉ ra bên ngoài báo hiệu trận chiến bắt đầu nãy giờ rồi mà sao ngươi vẫn còn nằm ở đây ngủ vậy hả Sung Jun không vui cho lắm, gì đây, mới đầu vô mà đã, ông ta là người hay là óc vậy? Tóc đỏ nhìn Sung Jun lưỡng thững đi mà không mấy thiện cảm, đồ gì mà không giống ai hết vậy, thanh chiến sắp bắt đầu rồi đấy, vũ khí của người đâu? Sung Jun nắm bắt được thông tin quan trọng, thanh chiến, ở đây đang có chiến tranh tôn giáo à, những chấm đen đang đến gần ở đằng xa cùng cát bụi bị kéo lên mù trời. Hệ thống thông báo, thí luyện tầng 15 đã bắt đầu, còn 17 ngày, điều kiện vượt qua thí luyện, thành công đạt được mục tiêu của thánh chiến một cách hợp lý trong thời hạn, điều kiện thất bại thí luyện cách đấu giả chết hoặc hết thời gian phần thưởng vượt qua thí luyện vòng tay bảo vệ của vị thần vô danh cấp s cộng hình phạt thất bại tử vong một đám người đông lúc nhúc mặc áo choàng đỏ xông đến sung Jun đánh giá hình như quân địch có số lượng lên đến vài nghìn người bên phía cậu hô to cổ vũ hỡi các binh lính nếu chiến thắng thánh chiến thì người đời sẽ vinh danh tất cả chúng ta hãy hỗ trợ dây nơ bằng mọi giá sung Jun hỏi người tóc đỏ dây nơ là ai vậy anh ta trả lời hỏi đúng rồi đấy cô ấy chính là chỉ huy của đám lính đánh thuê bọn ta dây nơ biểu cảm của tốc độ vô cùng tự hào cùng tôn kính một người dùng ao ra người quan sát hô to lũ khốn tà giáo đến rồi tất cả chuẩn bị chiến đấu đã đến lúc phán xét những tên cuồng tín tôn sùng thần chiến tranh rồi nghe thấy thế thì sung run hơi nhớ mày sau khi tìm hiểu anh đưa ra kết luận được rồi vậy tình hình bây giờ là mình là một phần tử trong quân đoàn lính đánh thuê được mấy tên khốn phiền phức thờ phụng thần bóng tối thuê về đây là cuộc chiến giữa thần bóng tối với thần chiến tranh giờ mình đang chiến đấu cho phe thần bóng tối sung run cười nham nhở tự nhiên thấy hưng phấn ghê hệ thống thông báo nhiệm vụ đặc biệt con đường của người dẫn lối đã bắt đầu được đội quân lính đánh thuê công nhận là một thủ lĩnh xuất chúng hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng thêm sau khi vượt qua thí luyện tham vọng của dây đối với thanh kiếm rất lớn cô ấy là chỉ huy của một quân đoàn lính đánh thuê cỡ chung cô ấy không xuất thân từ một tầng lớp quý tộc nào cả mà từ bé đến lớn chỉ ở trên trận mạc đi qua không biết bao nhiêu trận chiến vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần nhờ đó cô ấy đã có thể chuyển mình đạt đến cảnh giới người dùng ao ra mà chỉ có một hiệp sĩ được công nhận chính thức mới có thể đạt được tuy nhiên vì không được truyền thụ ao ra một cách bài bản từ những bậc lão thành nên cô ấy bị giới hạn rất nhiều vì vậy cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục xông pha trận mạc và theo đuổi sự khai sáng bằng cả tính mạng dây xông vào chiến trường cô dũng mãnh càn quét phe địch dây bắt đầu lo lắng chém mãi không chết số lượng quân địch ước tính khoảng vài nghìn về phía quân đồng minh mặc dù đúng là có đám xác sống phiền phức do lũ tu sĩ bóng tối triệu hồi nhưng cũng chỉ có được 700, tình hình này hoàn toàn không giống như những gì lũ tu sĩ bóng tối đã nói nếu kế hoạch thất bại thì nguy to đội quân lính đánh thuê hô to hỗ trợ dây đợi đã một bụi đất nhô lên ngay giữa dây và đội quân lính đánh thuê của cô ấy một con gô lừng khổng lồ chui lên đám người kinh hãi gô lừng khổng lồ kìa a à, thuộc hạ báo cáo phó chỉ huy dây bị tách khỏi chúng ta rồi tóc đỏ bất an sao cơ anh ta mắng to mẹ nó dây bị đám giáo đồ thần chiến tranh bao vây sức lực của cô dường như đã cạn kiệt không nhấc nổi tay lên nữa anh kiếm sắc lạnh chém xuống vậy là mình sẽ chết một cách vô ích mình không bao giờ có thể vươn tới đỉnh cao nữa rồi ánh mắt cô tràn ngập không cam lòng thật ngu ngốc nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này thì mình sẽ không bao giờ tham gia cái cuộc thánh chiến này đâu một người đột nhiên xuất hiện trước mắt cô tung ra một nhát chém nhẹ nhàng xử lý đám kia đôi mắt dây nơ mở to sung run vác kiếm trên vai tốt nhất là cô nên rút lui trong khi tôi cầm chân bọn chúng đi dây nơ ngưng ác sao anh ta có thể thản nhiên nói chuyện ở ngay giữa chiến trường hỗn loạn như vậy chứ mình đang mơ sao cô nhìn thấy anh chàng kia như một vị thần từng kiếm từng kiếm giải quyết đám thần chiến tranh ánh mắt dây nơ sáng bừng là sức mạnh Phay thần chiến tranh bị làm cho rối tung, tên khốn này là ai vậy chứ? Mọi người, hãy cẩn thận, tên khốn này nguy hiểm lắm. Sung Jun lướt như gió gọn gẽ xử lý từng tên chỉ trong một vết cắt. Ánh nhìn của nơ từ đầu đến cuối chỉ có một người, sức mạnh, phản xạ và cảm quan đều hội tụ ở con người đó, cảm giác cứ như đang chiêm ngưỡng nghệ thuật vậy. Koshime, đẹp quá. Tia linh hồn từ người chết thoát ra, chúng bay về phía Han Sung Jun, mình được chiến đấu tự do thì giống như cá gặp nước rồi, có thể vừa chiến đấu vừa hấp hồn và hấp huyết để hồi phục thể lực và pháp lực vô hạn lần nhưng với mức tăng thông thạo chiêu hồn thuật 0.00001% mỗi người của mình thì cũng không vui lắm nhưng hệ thống liên tục thông báo bạn đã hấp thụ kỹ năng của 000, bạn đã hấp thụ kỹ năng của 000, bạn đã hấp thụ kỹ năng của 000, bạn đã hấp thụ kỹ năng. Sung Jun đánh giá, hấp kỹ dựa trên xác suất phải nói là cũng khá có ích. Anh không ngừng xông về phía quân địch thỏa sức chém giết. Đám người phê thần chiến tranh hốt hoảng kinh sợ, lùi lại một tí đi. Một tên pháp sư ra lệnh, đừng có một mình đối đầu trực diện với con quái vật điên rồi đó, bố trí các gô lần khổng lồ ở phía trước đi trước mặt han sung jun mấy con gô lần chui từ dưới đất lên nam chính quét ra một vòng kiếm bạch kiếm thất thức bạch kiếm quán không một con gô lần bị anh chém bay nửa người linh đánh thuê há hốc miệng một phát chém bay luôn con gô lần khổng lồ luôn kìa cậu ta có thật sự là con người không vậy dây nơi nhìn nam chính chăm chú lại là nó kỹ năng đã cứu mạng mình hồi nãy không nhầm vào đâu được trong mắt cô toàn là hình ảnh của han sung jun có vẻ như anh ta kéo không gian về phía bên mình và làm nó biến dạng như thế thì không còn nằm trong phạm trù kiếm thuật nữa rồi thân thể con ảo à rơi dụng, đám giáo sĩ thần chiến tranh tái mét mặt, hắn ta đánh bại con gô lần khổng lồ được triệu hồi bằng tinh hoa phép thuật chỉ bằng một đòn sao, không thể nào, chưa nghe thấy chuyện này bao giờ. Một tên đầu chọc có vẻ giữ vị trí cao của giáo phái đi ra, người đó. Hắn qua quát mắng, đừng có là lối om sòm, kẻ thù chỉ có một mình thôi. Đám giáo sĩ thần chiến tranh thấy hắn ra thì hò reo, tu sĩ chiến binh mobber, mobber ra lệnh, hãy chuẩn bị vũ khí bí mật của giáo phái U Linh chiến trận, đội hình đề búp làm giảm hiệu ứng của hắn một khi thần chú hoàn thiện sẽ tạo ra thứ sức mạnh có thể tạm thời cầm chân cả một con rồng chỉ cần bắt được tên khốn đó thì chiến thắng thánh chiến sẽ gần hơn bao giờ hết. Han Sung Jun vẫn một bên điên cuồng sát phạt. một dòng khí màu đen từ phía sau lưng anh đánh út tới. Han Sung Jun quay người chém ra kiếm khí, đám khí đen kia lập tức bị xua đuổi. đám giáo sĩ thần chiến tranh há hốc miệng. Mo Bơ không dám tin, sao hắn có thể chống lại phép thuật của nguyên một đội hình dễ dàng như vậy chứ? Có tu sĩ nào ở đây không? Han Sung Jun lướt như bay. Mo Bơ bị thúc mạnh vào bụng không thấy hắn đến luôn thanh kiếm của nam chính đâm xuyên qua người hắn mưa máu li ti từ trên trời giáng xuống đám tu sĩ thần chiến tranh bị đánh cho tan tác a à, gì vậy cái gì đang đánh vào chúng ta vậy chứ lúc nãy sung run nảy ra một ý tưởng điều khiển máu khơi khơi giữa chốn đông người như thế này có khi sẽ tự chúc lấy phiền phức nên mình đã nảy ra ý này sử dụng các hạt máu nhỏ như mình cờ lây mò đám người tu sĩ thần chiến tranh gào lên đức cha mò bơ chết rồi bọn chúng chạy tán loạn như ong vỡ tổ chúng ta phải gọi giám mục thôi không thể cứ như vậy mà đối đầu với con quái vật này được toàn quân rút lui thông báo nhảy ra sự hiện diện của bạn đã ăn sâu vào tận xương tủy của tất cả những kẻ có mặt trên chiến trường xin chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt con đường của người dẫn lối đã tăng thêm phần thưởng thí luyện tầng 15, tiếng gieo hò chiến thắng vang ngợp trời bạn đã đạt được thành tựu chiến binh vô đối tất cả các kỹ năng của bạn đã tăng thêm 4 điểm qua trận chiến vừa rồi han sung jun đã được đặc cách từ giờ cậu có thể làm gì ở rong doanh trại này cũng được tóc đỏ ngượng ngùng xoa cổ ừm nên Sung Jun nghi hoặc nhìn anh ta. Tóc đổ cúi đầu, cho tôi xin lỗi vì lực trước đã bất lịch sự. Sung Jun nửa rộng lượng nữa không? À, không có gì đâu óc. Tó đỏ không hiểu từ cái tên óc là có ý nghĩa gì. Sung Jun tiến vào lều, tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi nên ông có thể đi được rồi. Tóc đỏ chúc phúc, mau khỏe. Han Sung Jun tâm trạng thoải mái. Sau khi đánh bại hơn một nghìn kẻ thù trong trận chiến thì mọi người bắt đầu kính cẩn với mình và đã ngay lập tức đổi cho mình một doanh trại tốt hơn. Anh mở ra cửa sổ hệ thống. Về tin nhắn đột nhiên xuất hiện hồi nãy ngay giữa trận chiến bạn đã kết liễu nhiều sinh mạng và thu thập nhiều linh hồn phẩm chất thần chết trong bạn đang từ từ hình thành sung Jun nghĩ năng lực thần chết thứ chỉ có được một khi thuật chiêu hồn thuật chiêu hồn chi tiết hiệu ứng năng lực của thần chết đã bắt đầu khai mở chiêu thức cấp a đang bắt đầu cắm dễ rồi thần chết ý nghĩa của việc trở thành thần chết là chính xác điều đó có nghĩa là ánh mắt sung Jun sắc bén anh chém một vết lên đỉnh lều trại dây nơ từ bên trên theo vết rách hốt hoảng rơi xuống a à, cô ngã úp mặt dưới chân sung dun dây nơ run run bỏ dậy một đòn sắc xảo giống như mong đợi sung jun nhướng mày cô anh nghi hoặc hỏi dây sung jun trách cô đang làm gì ở đây vậy cô không có sát ý là tốt rồi nhưng vừa nãy xém tí nữa là cô mấy mạng rồi đấy dây bày tỏ e hèm lúc trước cảm ơn anh đã cứu sống tôi sung jun nhạt nhẽo hỏi dình trộm rồi nói lời cảm ơn là văn hóa ở đây hả dây bối rối chuyện đó cô hỏi bằng giọng điệu chắc chắn anh không phải lính đánh thuê đúng không tâm trạng han sung jun trùng xuống rắc rối rồi đây Người nào mà đã nghi ngờ rồi thì cho dù mình có nói mình là lính đánh thuê đi chăng nữa thì cũng sẽ không tin đâu. Lúc ở trên chiến trường Minh thể hiện hơi lố rồi sao? Không để anh phải lo lắng dây nơ đã nói tiếp, chỉ cần nhìn vào sự hiện diện như một vị thần của anh lúc trước là tôi cảm nhận được ngay. Không không một lính đánh thuê bình thường nào có thể làm được chuyện đó cả. Cô nghiêm mặt, chính xác thì anh là ai vậy? Sung Hun mấp máy môi, tôi là người đại diện do thần bóng tối cử đến. Sung Jun mặt không đổi sắc nói xạo, tông đồ của thần, anh nghĩ, thế này phiền phức thật nhưng giờ bịa ra được cái gì thì cứ nói thôi dây nơ run run anh chính là môn đồ sung run hoài nghi cô ta nhận ra mình nói dối rồi hả à? ai mà ngỡ dây sau dây nơ quỳ dập đầu kính chào tông đồ con người thấp cổ bé họng này đã mạo phạm tông đồ rồi sung run có hơi bối rối đợi đã thì không cần phải xin lỗi như vậy đâu anh đỡ cô ấy dậy rồi dặn dò nhưng giờ tạm thời đừng nói cho ai biết cả nếu sức mạnh của tôi mà để gián điệp biết được thì sẽ không hay đâu dây nơ hỏi nhưng nói cho tôi nghe một thông tin quý giá như vậy có được không ạ à? sung run đáp à chuyện đó không sao đâu anh cười tươi, tôi nhìn phát là biết được ngay ai là đồng chí thật sự của mình. Jener bị mấy từ đồng chí thật sự của Nam chính làm cho đỏ mặt. Hệ thống thông báo, nhiệm vụ đặc biệt người được ngưỡng mộ bắt đầu, nhận được sự ngưỡng mộ của lính đánh thuê mạnh nhất và tăng sức mạnh của tất cả quân đồng minh. Lính đánh thuê mạnh nhất sẽ được đánh dấu bằng một mũi tên màu đỏ mà chỉ có thách đấu giả mới có thể nhìn thấy được. Khi hoàn thành nhiệm vụ, cho dù bạn không tự ra lệnh đi chăng nữa, thì lính đánh thuê mạnh nhất sẽ thay bạn điều binh khiển tướng. Khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt sẽ nhận được phần thưởng phụ. Lính đánh thuê mạnh nhất trong trại liên mình là Jener Aser. Sung Jun vui mừng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ con đường dẫn lối, thì mình tự hỏi không biết làm thế nào để lãnh đạo bọn họ, thế này quá tuyệt rồi. Sung Jun nắm tay Zener, anh mỉm cười nghĩ, mình nghĩ là thí luyện này sẽ dễ hơn mình mong đợi đấy. Bảng chỉ số của anh hiện lên, chỉ số Han Sung Jun, hào quang kẻ thống trị, sức mạnh 121, sức bền 117, tốc độ 115, ma lực 114, sức chịu đựng 113, đặc tính chiêu hồn cấp, đặc quyền tổng hợp kỹ năng, quyền năng thêm thông tin, kỹ năng thêm thông tin, Sung Jun vui vẻ, tất cả chỉ số của mình đều ba chữ số rồi. Anh hài lòng, tốt, mình đã hấp thu được một số kỹ năng sau trận chiến đó, có nên sắp xếp lại không? Quyền năng tâm tựa bàn thạch cấp C trừ, kiếm ý sôi trào cấp A trừ, thiết dược cấp C cộng, thiết huyết kiếm cấp A trừ, thánh lực cấp B, thượng huyết công pháp cấp C cộng, ân điển của anh hùng cấp C cộng, hồi phép nhanh chóng cấp C cộng, kỹ năng, thêm thông tin, xem danh sách kỹ năng mới. Kỹ năng nhận được, mị lực cấp C cộng, kỹ năng lên hạng, giả kim thuật cấp C trừ, tiếng hét xung trận cấp D cộng, dâng trào chiến ý cấp E cộng, hám thực cấp F cộng, chiến đấu liên tục cấp E trừ, đa niệm phép cấp F trừ, lang bộ cấp D cộng, nâng cao tinh thần cấp F cộng, phản ứng nhanh cấp D trừ, sung run xoa cằm, hấp thu được nhiều thật, nhưng hầu hết là không dùng đến. Cha, đây là lúc để sử dụng tổng hợp kỹ năng rồi, một loạt các kỹ năng hiện lên, đặc quyền tổng hợp kỹ năng đã được kích hoạt. Quyền năng ân điển của anh hùng đã mạnh mẽ kích hoạt, sung run bất ngờ. May mắn của bạn tạm thời sẽ tăng cao, anh ồ lên kinh ngạc, từ trước ngực anh một tia sáng phóng ra. Mị lực tuyệt đối cấp B cộng, hắc lang bộ cấp A trừ, hấp thiết cấp B cộng. Sung Jun kéo lên khóe môi, quyền năng mình kích hoạt được khi tổng hợp quỷ kiếm cấp S trừ trước đó, ân điên của anh hùng cũng có ích như vậy à? Sung Jun nhìn thanh thiết huyết kiếm, à, mình còn có cái này nữa. Kỹ năng khảm nạm cường hóa máu huyết cấp C cộng, kỹ năng khảm nạm cường hóa tư chất cấp B cộng, kỹ năng khảm nạm truyền chủ hồn cấp B cộng. Sung Jun nhấn vào kỹ năng khảm nạm truyền chủ hồn. Kỹ năng khảm nạm truyền chủ hồn cấp B cộng, mô tả kỹ năng khảm nạm, một kỹ năng hấp thu từ kẻ thách thức xây truyền chủ hồn vào khiên chắn hay vật phẩm, hiệu ứng kỹ năng khảm nạm, khi được truyền chủ hồn một phần linh hồn sẽ nhận vào một vật phẩm mục tiêu bất kỳ và các kỹ năng đi kèm sẽ biến mất chủ hồn được truyền vào vật phẩm sẽ có thể phát triển và hỗ trợ chủ nhân nhiều nhất có thể sung du nhận xét vậy là khi sử dụng kỹ năng sẽ tự động biến mất hay đấy vì mình đã có thể sử dụng hấp huyết khí ở thí luyện này rồi chân thượng huyết ma kiếm kỹ năng khảm nạm truyền chủ hồn cấp b cộng đã được kích hoạt làm ơn chọn lá chắn hay vật phẩm bạn muốn truyền chủ hồn sung trầm ngâm suy nghĩ truyền chủ hồn giống như là đưa một nhân vật có thể giúp ích mình vào vật phẩm đây không phải là thứ mình có thể sử dụng được sớm nên là bạn đã lựa chọn chân thượng huyết ma kiếm cấp a là mục tiêu của kỹ năng khảm nạm truyền chủ hồn anh suy tính phù hợp nhất là chọn thượng huyết ma kiếm một vật phẩm có thể phát triển nguồn năng lượng mạnh mẽ từ thanh kiếm tỏa ra khiến anh phải che lại mắt a à, hệ thống thông báo chủ hồn thiết huyết quỷ đam chun gu đã vào trong thượng huyết ma kiếm cấp a bên trong thanh kiếm có âm giọng quái dị vang lên he 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 ta đã bị nhục nhã và tra tấn lâu lắm rồi sung run nhíu mày đam chun gu điên cuồng ha 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 thần phục ta tôn thờ ta tôn vinh ta huyết quỷ ta đam sung gun đã trở về sung run cười gượng đây một tên điên đã vào thượng huyết chân kiếm rồi ha ha một tu sĩ hệ pháp sư thuộc phê thần bóng tối đang thi triển khả năng của mình một con khôi cốt nửa người nửa thú được tạo ra thanh niên kia đắc ý kết hợp xương lại với nhau cũng là nghệ thuật đấy người xung quanh ca ngợi oa tiền bối thật là tuyệt vời bọn họ chú ý đến một người đi ngang qua tiếng xì xào vang lên không phải đồ tể đang đi bên kia sao chàng trai trẻ ấy là đồ tể á ông chưa thấy phải không nhưng cậu ta là một con quái vật trên chiến trường đấy cậu ta đã chặt bay đầu hàng nghìn người mà mặt còn không đổi sắc đám người này liền bảo nhau trốn thôi xui rủi quá đi sung run ngay không sót chữ nào nghĩ ta cũng không muốn nghe các ngươi nói chuyện đâu anh đi đến một khoảng trống hoàn vắng thật là một đêm xinh đẹp và tĩnh lặng đam sung gu ồn ào thằng chó mày đang đùa tao à sao mày dám bơ lời của tao chứ có vô số người ngoài kia tuyệt vọng cầu xin một cơ hội được nói chuyện với ta đấy sung run nghĩ tiếp câu nhận xét ban nãy nếu không có tên này đam sung gun không chịu yên tĩnh thật vô lễ thật vô lễ dám bỏ qua ta huyết quỷ đam chun gu sao ta đang nói chuyện với người đấy sung run cảm nhận được thanh kiếm đang rung rung trời giờ hắn còn tự khen mình nữa chứ đam chun gu ai oán ta nghĩ cuối cùng ta cũng đã thoát khỏi ngục tù thế mà lại gặp một tên chủ nhân chán ngắt sung run lên tiếng tôi không nhàm chán tôi chỉ không thích nói chuyện vô nghĩ thôi đam sung gu ngẩn ra một chút ô ngươi cuối cùng cũng nói chuyện với ta rồi à sung gu đi sâu vào trong rừng xem ra không có người nào giám sát quanh đây nữa đam sung gu mắng thật ngu ngốc ngươi không biết dùng niệm lực à ta nghĩ ngươi giống ta chứ sung run thành thật niệm lực tôi không biết về nó có lẽ ông cũng là kẻ thách thức khi ông còn sống à huyết quỷ cười khinh ha à, ngươi đùa ta à không ai mà không biết huyết quỷ đam chun gu cả sung run hỏi vậy ông leo tới tầng nào rồi huyết quỷ nhờ lại tầng cuối cùng mà ta leo tới là tầng 41, sung run bất ngờ tầng 41. anh suy tính nếu ông ta nói sự thật thì đây là nguồn tin tức chất lượng đấy đây sẽ là một lợi thế lớn nhưng anh chợt nhớ ra gì đó ừ, Khoan đã, nếu ông ta đã đến tầng 41. Anh hỏi, tôi nghĩ những kẻ thách thức chết từ phòng 40 trở đi sẽ được phục sinh lại bởi quản trị viên chứ, sao ông không được phục sinh? Huyết quỷ trầm mặc. Sau đó nó kiêu ngạo, ngươi đang nói ta sống như một con chó trong tòa tháp à, ta không thể làm thế, đời nào ta làm cái thứ ghê tởm đó. Sung Jun bất lực, a, à, vâng, kiêu ngạo chiếm hết tâm trí ông ta rồi. Khi thế trên người Han Sung Jun thay đổi, cha, tôi hiểu là ông rất tuyệt vời thời của mình, nhưng giờ ông chỉ là một linh hồn trong kiếm của tôi thôi. Anh rút thanh kiếm ra, đừng quên điều đó khi tức thị huyết trên thân thanh kiếm bùng tán ra xung quanh đam sung gu đảm bảo hừng ta biết ngươi nghĩ ta không biết á ta sẽ giúp ngươi trong trận chiến đừng lo huyết quỷ nghĩ hắn đang cố thiết lập quan hệ chủ tớ đấy à hắn ngoan cường hơn ta nghĩ đấy đam sung gu kiêu hãnh dù cho ta không thể hiện nhiều sức mạnh lắm như lúc ta còn sống nhưng ta là một thiên tài võ thuật cũng như ma pháp đấy dù ngươi muốn gì đi nữa ta đều có thể làm được nó thể hiện sức mạnh như thế này kiếm khí như rời sông lấp bể cuồng tán ra xung quanh đôi mắt sung run mở to toàn bộ cây cối phạm vi 10 mét xung quanh anh đổ dạp sung dung nhận xét xem ra tôi đã có một người hỗ trợ được việc nhỉ đam sung gu dường như không hài lòng hỗ trợ cái biểu cảm máy móc gì thế kia khỉ thật ngươi không phải cùng thứ nguyên với ta phải không sung run đáp tôi đến từ trái đất chắc ông chưa bao giờ nghe đến nó huyết quỷ chê bai trái đất chắc là một thứ nguyên tâm thường chắc chỉ mới được đăng ký là thứ nguyên chính thức chứ gì giọng nói của nó trở nên hoài niệm thời gian đã trôi qua quá lâu rồi với hiện trạng thanh kiếm này sẽ rất khó để chứa được linh hồn ta nên ta không thể tỉnh táo được thời gian dài và có ai đó đang đến huyết quỷ nhắc nhở ta dừng nói chuyện ở đây khi nào tới thời điểm hãy gọi ta zener hốt hoảng chạy đến a à, thưa ngài ngài đây rồi sung jun hỏi có việc gì mà cô đến đây giữa đêm thế zener báo cáo tôi xin lỗi vì đã gián đoạn việc luyện tập của ngài nhưng kẻ địch đã tấn công bất ngờ trận chiến giữa giáo phái u linh chiến trận và đội tu sĩ tinh nhuệ xảy ra sung jun thích thú ồ thú vị đây đúng là thí luyện của tòa tháp chưa bao giờ thấy chán cả anh nói với Jenner, nói thêm về đội quân tinh nhuệ đi. Anh quyết định, tôi sẽ tham dự vào thánh chiến ngay lập tức. Thánh chiến đang diễn ra hết sức căng thẳng, bảo vệ các tu ý, kẻ địch đang giết hại các tu sĩ và bất hoạt ma pháp. À, nhóm tu sĩ của giáo hội thần bóng tối bị dồn vào một chỗ, khốn nạn, lũ khốn u linh giáo phái, tấn công bất ngờ, thật hèn hạ. Xung run lướt đi như bay, so với trước, chúng không có nhiều, nhiều nhất là 100 người, nhưng chúng mạnh hơn hẳn khi trước, trên hết, kẻ thù cũng đang sử dụng quyền năng mang thánh lực, dĩ nhiên, không là gì so với mình đám tu sĩ giáo hội thần chiến tranh không ngừng chém giết ha 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 chết đi chết nhanh đi lũ sâu bọ số lượng người của giáo hội thần bóng tối không ngừng giảm dần dây bất ngờ cái gì quyền năng mạnh mẽ thế ư một bàn tay đặt lên vai dây sung run từ bên người cô đi lên cô dây tôi yêu cầu một việc được không dây nơ ngơ ngác nhìn sang anh sung run nói cho dù kẻ thù mạnh cỡ nào và cho dù tình hình tuyệt vọng thế nào làm ơn hãy tin ở tôi anh cười tự tin tôi cũng tin tưởng ở cô dây đôi mắt dây nơ sáng bừng lên Sung Jun chỉ huy, được rồi, duy trì đội hình và bảo vệ cáo tu sĩ, chúng ta cần các tu sĩ để kết thúc thành chiến. nơ đáp, vâng, thưa ngài, cô tràn đầy quyết tâm, tôi sẽ bảo vệ được họ. Hệ thống thông báo, linh đánh thuê a Asher đã tôn sùng bạn, chúc mừng, bạn đã hoàn thành điều kiện đặc biệt đối tượng tôn sùng. Ờ, tinh thần của trại đồng minh sẽ tăng 2 lần và nhờ sự chỉ huy cẩn thận, đội hình sẽ không bị phá vỡ, phần thưởng thêm cho thí luyện tầng 15 đã được tính toán. nơ phóng về một hướng khác, thưa ngài, chúc ngài may mắn, nếu chúng ta sống sót và gặp lại nhau, tôi sẽ đãi ngài một chầu. Sung Jun cười khoái chí, nghe hay đấy, hãy tám chuyện với nhau khi nhậu nhé. Kỹ năng Hắc Lang Bộ đã được kích hoạt. Kỹ năng Hắc Lang Bộ cấp A trừ, thông thạo 0%, mô tả, bộ pháp mô phỏng theo sinh vật huyền thoại Hắc Lang, hiệu ứng, tăng cường hiệu quả từng bước cơ bản. Khi kỹ năng này được kích hoạt, tất cả các bộ pháp tăng 40% và xóa toàn bộ dấu vết khi bước đi trong đêm, hiệu quả tăng gấp đôi. Tốc độ di chuyển của Sung Jun nhanh đến nỗi mấy tên giáo sĩ thần chiến tranh không thể quan sát. Ừ, có thứ gì vừa đi qua đến khi bọn chúng kịp nhận ra thì máu tươi đã phun như suối tên đầu chọc ngây ngốc sung run từ đằng sau bay về phía hắn như một bóng ma các ngươi sẽ hối hận vì cuộc tấn công tối nay một người thuộc nhóm lính đánh thuê hô hào tất cả giữ vững vị trí nhìn đội hình chết tiệt liên tục các thông báo truyền đến đến cả phòng tuyến trị liệu sư phía sau cũng bị xuyên phá rồi đám tu sĩ giáo phái thần chiến tranh ồ ạt xông đến tóc đỏ đang đối đầu với một tên khá mạnh anh ta chỉ huy đồng đội bình tĩnh và duy trì đội hình tác chiến nếu chúng ta ngã xuống thứ duy nhất chờ đón chúng ta chính là cái chết. nhưng ngay sau đó bụng tóc đỏ bị đâm một nhát. ư, gương mặt anh ta nhăn nhúm, chết tiệt. jayner phi thân xông đến, tên đang đánh nhau với tóc đỏ phát hiện ra sự có mặt của jayner. nhưng đáng tiếc vẫn là quá muộn bởi ngay sau đó hắn đã bị cắt đôi người. tóc đỏ vui mừng gọi to, chỉ huy dây -er. jayner đi ngang qua người tóc đỏ, chỉ một vết thương ở bụng mà ông làm quá lên thế. tóc đỏ cười nham nhở, từng này chỉ nhột nhột thôi. jayner hút vào thở ra một hơi thật mạnh. cô cao giọng chỉ huy, mọi người làm theo chiến thuật ngoại trừ đỡ đòn, tất cả lùi về sau. Nhóm đỡ đòn và đội hình phòng thủ, nhóm cung thủ sẽ là hỏa lực chính. Nhóm cận chiến sẽ bảo vệ các trị liệu sư. Hệ thống thông báo, kích hoạt hiệu ứng nhận được từ nhiệm vụ đặc biệt người được ngưỡng mộ, linh đánh thuê mạnh nhất a sơ sẽ chỉ huy thay bạn. Sĩ khí của trại đồng minh tăng lên hai lần, nhờ vào sự chỉ huy thận trọng, đội hình của họ sẽ không tan rã. Đám tu sĩ u linh tử giáo khinh thường mắng, lũ sâu bọ, cho dù các ngươi có dễ dụ. Bọn chúng ồ ạt à xông lên, thì giao phái u linh chiến trận bọn ta mới là người sẽ nhận được vinh quang của thánh chiến. Đội cung thủ bắn tên về bọn chúng, đám u linh tử giáo thay đổi mục tiêu, a, à, giết con ả à ở giữa trước. Khiên phòng thủ bị tác động mạnh khiến những người phía sau phải chịu áp lực ớn ư, ừ, đội hình phía sau đứng ngồi không yên. Chỉ Huy, cứ thế này thì chúng ta sẽ không trụ được mất, xin hãy để cả chúng tôi chiến đấu, Zener bác bỏ, không, giữ nguyên vị trí. Cô kiên định, mục tiêu của chúng ta là bảo vệ các tư tế, nếu chúng ta có niềm tin và tiếp tục phòng thủ, người đó sẽ đến. Kỹ năng hắc lang bộ cấp A trừ hiệu ứng, những bước di chuyển của bạn sẽ cải thiện, khi kỹ năng được kích hoạt mọi hình thức di chuyển tăng lên 40% kèm thêm xóa hết mọi dấu vết. Khi đi ở những nơi tối, độ linh hoạt sẽ tăng gấp đôi, đám u linh tử giáo hốt hoảng khi nhìn thấy kẻ được gọi là đồ tể. Cái gì? Từ khi nào mà hắn? Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt sung run lóe lên. Nơi anh đi qua đều để lại tiếng kêu la thảm thiết cùng thân xác không lành lặn. Dây nơ gương mặt sáng bừng khi thấy anh, những sợi dây thừng đỏ từ huyết kiếm phóng ra. Mấy tên may mắn không chết của u linh tử giáo bị nó chói chặt, chết tiệt. Huyết quỷ không vui, thật nực cười, sử dụng ta để làm thế này thay vì chiến đấu. Chà, nhưng ta thích cái cách tư diệt kẻ thù không khoan nhượng, Sung Jun thấy một tia pháp lực mỏng manh, ừ. Nó cuốn theo giọng nói của Dam Sung Gu, nếu sinh ra ở thế giới võ lâm, ngươi đã có thể trở thành một ma đầu giết người như ngoé hoặc một tên tà giáo, tiếc thật đấy, Sung Jun tò mò, cái quái, những tia pháp lực gì đây? Anh thử tạo ra thứ như thế, a, à, a, à, vậy ra đây là thần giao cách cảm mà ông từng nhắc đến, chính là điều khiển pháp lực để truyền lời nói, đúng không? Huyết quỷ kinh hãi, ngươi, ngươi có thể học được thần giao cách cảm trong khoảng thời gian ngắn như thế. Xung Jun nghi hoặc, chẳng phải ai biết sử dụng pháp lực cũng làm được sao? Huyết Quỷ khinh bỉ, nói như ngươi thì một nửa võ sư trưởng thành ở võ lâm đều là tên ngốc rồi. Thân kiếm khẽ rung rung, hừm, nó hưng phấn, quả nhiên người mà ta giao phó linh hồn là một thiên tài. Ha ha ha, Xung Jun nhạt nhẽo đáp, "À, vâng." Huyết Quỷ nói với anh, "Nãy giờ ta cứ liên tục buồn ngủ, ta phải đi hồi phục năng lượng đây." Xung Jun trả lời, "Lúc nào cần tôi sẽ gọi ông sau." Có người đến gần anh, thưa ngài, là tu sĩ của giáo hội, mời đi theo tôi, tổng giám mục cho gọi ngài. Tổng giám mục ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, đồ tể. Cảm ơn cậu đã đến, cậu cứ tự nhiên. Sung Jun đề nghị, không cần gọi tôi với danh xưng như vậy, cứ gọi tôi là vô danh. Tổng giám mục tấm tắc. À, một cái tên như có như không, thú vị đấy. Ta chắc chắn thần bóng tối cũng sẽ thích người như cậu. Sung Jun đáp, cảm ơn sự công nhận của ông. Tổng giám mục vào vấn đề chính. Vô danh, cậu biết ta gọi cậu đến đây để thảo luận về thủ lao đúng không? Sung Jun không vòng vo. Tôi có nghe qua từ linh mục phụ tá trên đường đến đây. Linh mục gật đầu. Tốt, thế ta sẽ vào thẳng luôn. Ông hỏi, hãy nói cho ta biết mức tiền công cậu muốn. Sung Jun không trước tiên bày tỏ thái độ, vậy hãy để tôi hỏi ngược lại ông, tổng giám mục, ông sẵn sàng trả cho tôi bao nhiêu? Kỹ năng mị lực tuyệt đối cấp B cộng, thông thạo 0%, hiệu ứng cơ bản, bất cứ sinh vật sống có trí tuệ ở mọi giống loài đều có thiện cảm với người dùng, và tất cả chỉ số sức hút sẽ tăng lên, tuy nhiên, nó có khả năng mất hiệu lực trong trường hợp đối phương có địch ích, hiệu ứng bổ sung, dựa vào lựa chọn của người dùng, có thể kích hoạt sợ hãi, mê hoặc, sùng bái và hiệu ứng bổ sung khi việc này xảy ra bạn có thể tùy chỉnh việc kích hoạt sợ hãi và dùng bái một tin nhắn kích hoạt sẽ xuất hiện như mê hoặc sẽ không xuất hiện thông báo bạn cũng không thể điều chỉnh nó kích hoạt kỹ năng mị hoặc tuyệt đối tổng giám ngục Ni đã rơi vào trạng thái bất thường sợ hãi dựa vào trạng thái bất thường sợ hãi phán đoán của ông ta bị trì trệ ông ta sẽ lo sợ quá mức về sự có mặt của bạn tổng giám mục run rẩy cho cậu đó sẽ là phần thưởng lớn nhất mà quyền hạn của một tổng giám mục như ta có thể cho cậu thánh vật quý giá nhất của giáo phái thần bóng tối các linh mục nghe thế thì ngăn cản tổng giám mục chúng ta không thể giao thánh vật cho người ngoài tổng giám mục đã sợ đến phát khóc im miệng trận chiến này cậu ta là người đưa chúng ta đến thắng lợi mồ hôi trên mặt ông ta chảy ròng ròng trong thoáng chốc mình đã cảm nhận từ người đàn ông này một luồng sát khí khổng lồ đè ép cứ như đang nhìn thẳng vào ác long với sức mạnh của cậu ta ông cho người mang ra hai cái hộp thánh vật là vật phẩm phi thường chứa sức mạnh của thần thánh bên trong thánh vật quý giá nhất của giáo phái thần bóng tối xin hãy dùng nó cẩn thận sung run kích hoạt kỹ năng hỏa long nhãn con dấu thờ phụng cấp ss con dấu đen mà thần bóng tối ban cho giáo hoàng người dâng hiến mọi thứ cho thần bóng tối khi đóng con dấu lên mu bàn tay kỹ năng độc nhất thờ phụng sẽ khắc sâu vào một khi hiệu ứng được khắc vào mu bàn tay vật phẩm sẽ bị phong ấn và biến mất tuy nhiên vật phẩm sẽ mất hiệu lực sau khi người thách đấu han sun jun rời khỏi thí luyện cá nhân tầng 15. thôn tẫn dạ xa cấp s trừ tấm vải cho của thần từng cắn nút tất cả trong bóng tối kể cả ngọn lửa nguyên thủy khi chủ nhân chết hiệu ứng độc nhất dạ xa sẽ được kích hoạt trong bất kể tình huống khi hiệu ứng độc nhất dạ xa được kích hoạt toàn bộ thần lực của chủ nhân sẽ được dùng để hồi sinh người ấy. Khi hiệu ứng độc nhất dạ xa được kích hoạt, người dùng sẽ tiến vào trạng thái miễn nhiễm sau khi hồi sinh. Khi hiệu ứng độc nhất dạ xa được kích hoạt, vật phẩm sẽ ngay lập tức biến mất sau khi hồi sinh. Tuy nhiên, vật phẩm cũng sẽ biến mất ngay khi người thách đấu Han Sung Jun rời khỏi thi luyện cá nhân tầng 15. Sung Jun chỉ biết thốt lên trong đầu, ôi thần linh ơi, hạng SS. Sau khi xem phần giải thích bằng hảo long nhãn, thì mình không thể lấy chúng ra khỏi tầng 15. Tâm trạng anh trùng xuống, lý do mình không vui nổi là vì chẳng có gì là trùng hợp trong tháp thí luyện, việc mình nhận được hai vật phẩm ở mức hạng chưa từng thấy đồng nghĩa sắp tới sẽ có chuyện khó khăn buộc mình phải sử dụng đến chúng chớ trêu thật sung run cầm lấy dấu ấn và khăn giả dạ xa tổng linh mục lên tiếng vô danh thánh chiến vừa bắt đầu hãy triển lãm sức mạnh xứng với thủ lao cậu vừa nhận ta chỉ nhắc nhở để đề phòng nhưng nếu cậu dám chạy trốn thần bóng tối sẽ trừng phạt cậu sung run cười uy tín sao một nhân loại nhỏ bé dám nhận thánh vật rồi chạy trốn chứ anh từ biệt vậy tôi đi đây tổng giám ngục tay run run vươn về phía anh được ông ôm mặt khóc hu hu thánh, thánh vật của mình. Sung Jun cao hứng vừa đi vừa ngân nga tiếu khúc, có người gọi anh, a, à, thưa ngài. Dê ơi, chào hỏi, buổi nói chuyện riêng của ngài và tổng giám mục có thuận lợi không? Sung Jun đáp, vâng, đều nhờ có cô, nhưng mà, có phải cô chờ tôi nãy giờ không? dây nơ đỏ mặt, a, à, đúng thế. Cô ngại ngùng, ừm, nói thật thì, tôi từng hứa mời anh một chầu. Hơn nữa tôi có chuyện muốn hỏi anh, Sung Jun chú ý, có chuyện muốn hỏi, cốc bia đầy không ngừng chảy xuống cổ họng. Dê nơ mặt đỏ bừng đặt mạnh cốc xuống, qua, Sung Jun nhận xét, cũng ngon phết. Anh nghi ngờ, nhưng đây có thật là bia nồng độ cao không? Sao chẳng thấy say chút nào? Sau đó anh nghĩ ra, à thì, chất cồn có thể khiến mình say thù cũng ngang với chất độc chết người rồi, dù sao cơ thể mình cũng không còn ở cấp bậc con người nữa. Con ma men nơ nằm bò trên bàn, sao ngài không say? Trời ạ, à, ngài đúng là quái vật mà. Sung Jun đáp, tôi uống nhiều là vì tôi thích hương vị này, nhưng mà, nãy cô muốn nói đến việc gì vậy? nơ lấy lại tỉnh táo, việc gì sao? Cô cúi mặt người đàn ông khốn khổ quỳ gối cầu xin kỵ sĩ nếu ngài lấy hết thì chúng tôi lấy gì mà ăn tên kỵ sĩ không nương tay hất bay ông đồ hạ đẳng đứa bé sợ hãi to lên cha nó dùng đôi tay yếu ớt đánh vào bộ giáp của kỵ sĩ sao các người đánh cha tôi sao các người đánh cha tôi là hiệp sĩ thì giỏi lắm chắc người đàn ông kia lo sợ dây nơ dừng lại dây nơ bị hiệp sĩ đá mạnh vào bụng danh con mày bị điên rồi dây nơ đau đớn nằm bò trên ấy, ư ừ, tên hiệp sĩ kia trịch thượng nhìn xuống nếu không thích bị đối xử như vậy thì trở thành một hiệp sĩ đi bọn ăn mày phiền phức bàn tay dây siết chặt cô ngẩng đầu đầy quyết tâm xin hãy đồng ý làm thầy của tôi dạy dạy tôi kiếm thuật sung run không lên tiếng đặt cốc bia xuống bàn anh trầm tư mình đã tò mò không biết cô ấy muốn điều gì nhưng không ngờ chỉ là một yêu cầu cá nhân còn không liên quan đến nhiệm vụ đặc biệt vì hoàn thành xong nhiệm vụ đặc biệt người được ngưỡng mộ nên mình đã nhận hết mọi thứ mình muốn từ dây nơ anh đứng dậy tập trung vào một nhân vật được thế giới trong tháp tạo ra chỉ phí thời gian han sung run đáp tôi từ chối anh quay người muốn quay lại lều trại Tốt nhất là cô nên nghỉ ngơi đi. Trận chiến sẽ tiếp tục vào hôm sau. Tôi đi đây. Giọng dây nơ vang lên làm Sung Jun nhìn lại. Tôi. Cô ấy cắn chặt răng. Tôi phải mạnh lên bằng mọi giá. Bước chân dây nơ gấp gáp. Cô quỳ xuống cúi mạnh đầu. Sung Jun bị hành động này của cô ấy gây chú ý. Dây nơ dùng quyết tâm cả đời của mình để đánh đổi. Tôi cầu xin ngài. Làm ơn, tôi cần ngài cho phép tôi đặc ân này. Sung Jun thở hắt ra. Trà. Vui thêm chút nữa cũng không hại gì. Dây nơ cầm kiếm trong tư thế cẩn trọng nghiêm túc. Sung Jun vỗ vai cô rồi cười ha ha, không cần phải nghiêm túc thế đâu. Anh chỉ dạy, chăm chỉ là tốt, nhưng nếu cô quá áp lực lên mình, cô sẽ trở nên đơ cứng và mất đi sự linh hoạt. Điều đó đúng với mọi thứ, không chỉ với kiếm thuật. Ngoài ra, anh bất ngờ xoay người cô lại. Zener, hiện giờ, thứ cô cần không phải là kinh nghiệm thực chiến, cô cần cường hóa mạch mana của mình. Sao cô không tập một số cách rèn luyện ao ra nhỉ? Sung Jun truyền mana vào trong cơ thể Zener, trong mắt anh lóe sáng. Zener kinh ngạc, đây là, ngài ấy đang chỉ cho mình dòng chảy ma pháp cứ như đang nói mình làm theo ngài ấy vậy về cơ bản thì nó giống như cách của mình nhưng cũng có đôi chỗ khác biệt khác biệt rất nhỏ nhưng chừng đó cũng làm nó trở nên tinh luyện hơn cô sùng bái ngài ấy thật tuyệt vời xuân dung chỉ dạy đây là mạch mana đã được cải tiến nó được làm dựa trên thói quen sử dụng mana của cô luyện tập rèn luyện ao ra mỗi ngày theo phương thức này màn trướng lều chạy được nhấc lên xuân dung ngồi phịch xuống giường cuối cùng cũng đến lúc kiểm kê rồi anh lấy ra túi không gian anh đưa tay vào trong lấy vật phẩm ra một đống đồ được giải trước mặt Phần thưởng mình nhận được từ hiệp hội thợ săn vương quốc anh cho việc giết Seda Anh hơi nghiêng đầu, nhiều thật mà, dù nhiều như thế, không có gì trong đám rác này sử dụng được cả. Kỹ năng cuối cùng trong ba kỹ năng mình tổng hợp được trong thí luyện là kỹ năng thiết thụ cấp B cộng. Tới lúc dùng rồi, kỹ năng thiết thực cấp B cộng đã được kích hoạt. Một đám linh kiện kim loại bổ nhào đến mặt anh. Sung Jun bị hù cho giật bắn người. Ư, trên mặt anh xuất hiện một cái mồm sắt. Kỹ năng thiết thụ cấp B cộng, thông thạo 0%, hiệu ứng cơ bản tiêu thụ sắt thép để cải thiện khả năng thể chất sau khi tiêu hóa sẽ tăng sức mạnh lên một phần hiệu ứng thêm tiêu thụ một vật phẩm bất kỳ để tăng chỉ số tùy hạng vật phẩm mà tăng sức mạnh sung Jun lấy đến một cây trượng tự nhiên cái này bay tới mình trông đáng sợ thật đấy đầu tiên anh đưa cây trượng đến gần cái miệng nó lập tức cắn xuống hệ thống thông báo bạn đã hấp thụ trượng thiết vân còn 9 phút 50 giây đến khi hoàn toàn tiêu hóa tiêu hóa hoàn tất mana tăng lên một sung Jun bất ngờ nó tăng chỉ số nhanh vậy à vậy thử thêm lần nữa mấy vật phẩm không dùng được bị anh đưa đi tiêu hóa bạn đã hấp thụ thiên huyết ngọc 9 phút 50 giây đến khi hoàn tất toàn tiêu hóa. Tiêu hóa hoàn tất, sau khi hấp thiết, khả năng thể chất của bạn đã cải thiện, thải ra 0.8% khí độc trong cơ thể. Sung Jun nhìn thứ đen gì trong tay mình, khí độc, cái gì nữa vậy? Anh cảm nhận, ô, cơ thể mình trở nên nhẹ hơn, vậy ra cải thiện khả năng thể chất là thế này à? Anh thích thú. Mình đã không biết điều gì xảy ra khi thấy ngoại hình dữ tợn thế này, nhưng với kết quả tuyệt vời thế này, không đời nào mình ghét nó được. Sung Jun bắt đầu quá trình đưa vật phẩm vào miệng sắt, chưa bao giờ mình nghĩ rằng vật phẩm lại ngon đến thế. Hệ thống thông báo, bạn đã hấp thụ trên 8 vật phẩm làm từ thiết, bạn không thể tiêu hóa thêm nữa. 1 giờ 9 phút 47 giây đến khi hoàn toàn tiêu hóa, Sung Jun hụt hẫng nhẹ, vậy là chỉ hấp thụ một lúc 8 vật phẩm thôi à, chán thật. Nhưng so với tốc độ phát triển khi sử dụng hấp thiết, giới hạn này bỏ qua cũng được, kỹ năng thiết thụ đã tắt. Sung Jun lục tìm gì đó trong ngực áo, anh lấy ra con dấu của thần bóng tối, mà mình cũng tò mò thứ này từ trước rồi. Con dấu thờ phụng cấp SS con dấu màu đen mà thần bóng tối ban cho giáo hoàng người dâng hiến mọi thứ cho thần bóng tối khi đóng con dấu lên mu bàn tay kỹ năng độc nhất thờ phụng sẽ khắc sâu vào một khi hiệu ứng được khắc vào mu bàn tay vật phẩm sẽ bị phong ấn và biến mất tuy nhiên vật phẩm sẽ mất hiệu lực sau khi người thách đấu han sun jun rời khỏi thí luyện cá nhân tầng 15, anh phân tích bằng việc khắc vật phẩm cấp ss này vào cơ thể có cơ hội nó sẽ là của mình sau khi rời khỏi tầng 15 sao mặc dù ý nghĩ phải khắc cái gì đó lên cơ thể có hơi làm mình bận tâm nhưng nó đáng giá để thử Sung Du nhấc lên con dấu đồng thời chìa ra bàn tay trái của mình. Con dấu ấn xuống mu bàn tay anh, hiệu ứng độc nhất thờ phụng của con dấu thờ phụng cấp SS trừ đã được khắc lên mu bàn tay. Vật phẩm này sẽ bị hấp thụ bởi dấu ấn và sẽ hoàn toàn phân rã. Tia sáng từ mu bàn tay Han Sung Jun chiếu lên. Một dấu ấn xuất hiện trên tay anh, dấu ấn trên mu tay bạn sẽ không bao giờ biến mất. Hàng loạt các tin nhắn như trận trận ảo ảo hiện lên. Sung Jun ngớ ra, ô, các quản trị viên. Quản trị viên sát long nhân sinh sau ngàn năm khiếp sợ khi nhìn thấy con dấu thờ phụng quản trị viên chiến binh của thế giới sa ngã hét lên sao bạn dám sử dụng con dấu thờ phụng quản trị viên thần tính truy giả nói việc tòa tháp đưa cho cậu ta con dấu là quá mức rồi sung dung trầm ngâm họ đã yên lặng một thời gian nhưng ngay sau khi mình vừa khắc dấu tin nhắn lại bùng nổ trở lại quản trị viên kẻ thống trị thiên đường đang mạnh mẽ chống lại quyết định của tòa tháp nói điều này thật nực cười quản trị viên tư tế của thần đang choáng khi hỏi bạn nghĩ cái quái gì mà làm thế quản trị viên anh hùng hắc đảo nói đến lúc lấy lại con dấu rồi sung Jun mím môi đừng nói đây là vật phẩm không thể sử dụng phản ứng của các quản trị viên lạ quá, dường như tòa tháp đã đưa cho mình thứ gì không nên đưa rồi. Màn hình các tin nhắn của quản trị viên giống như bị nhiễu rồi biến mất. Hệ thống nhắc nhở, chúng tôi phát hiện bị lộ thông tin trái phép, tin nhắn của các quản trị viên bị chặn tạm thời, tòa tháp thí luyện đang cảnh cáo các quản trị viên, trong trường hợp để lộ thêm thông tin trái phép nào nữa, họ sẽ bị cấm khỏi quan sát thí luyện của thách thức Han Sung Jun thêm nữa. Sung Jun lờ mờ nhận ra, thánh vật, bí mật ẩn giấu ở đây còn lớn hơn mình nghĩ. Ánh mắt anh đầy sự toan tính, "Cha, mình sẽ tìm ra nó tuyệt thế nào khi sử dụng hiệu ứng độc quyền thờ phụng của con dấu thờ phụng đã được kích hoạt bạn có thể dâng lên bất kỳ tài năng kỹ năng hay báu vật nào lên thần một bệ thờ thần xuất hiện đuôi mày sung run nhướng cao anh nhíu mày dâng lên thần không có gì đảm bảo thần có thể trở thành kẻ thù của mình không cả dâng lên thì có ích gì chứ suy nghĩ một lát anh quyết định kệ đi mình phải thử xem thứ đó là gì anh lấy từ trong túi không gian ra một quyền trượng trong số những vật phẩm bị hấp thu bởi hấp thiết bạn đã chọn báu vật lên thần làm ơn chọn báu vật để dâng lên thần sung Jun đặt cây trượng xuống bệ thờ thử dâng thứ tào lao này lên xem thế nào bạn đã chọn trượng phù thủy nhỏ cấp D+. cộng làm ơn chọn vị thần bạn muốn dâng vật phẩm lên sung Jun nghĩ hoặc anh khó hiểu ô có chuyện gì vậy hệ thống thông báo lỗi không có dấu vết thần nào trong thánh lực của bạn bạn đã được ghi nhận là người tự mang thần tính nên báu vật sẽ tự dâng cho bạn một bức tượng xuất hiện trên điện thờ thần bạn đã dâng trượng phù thủy nhỏ cấp D+, cộng cho mình sức mạnh thần thánh tràn vào trong cơ thể han sung jun bạn đã chuyển đổi vật phẩm này thành thánh lực và lưu giữ trong tim anh trông chờ giờ sẽ có chuyện gì đây tự dâng vật phẩm lên cho mình mình không biết là có thành công không nhưng có một điều mà mình chắc chắn mình có thể tự tăng thánh lực của mình lên mà trước đây không làm được điện thờ dần biến mất mặc dù vấn đề duy nhất là mình không giỏi sử dụng thánh lực lắm anh nhanh chóng bỏ chuyện này sang một bên kệ chừng nào mình còn tiếp tục tích lũy thánh lực sẽ càng lúc còn hữu dụng nên là từ giờ mình sẽ tiếp tục thu thập thánh lực từng chút một bởi vì không có ai nói khi nào mới cần dùng nó và một thánh vật khác anh lấy ra khăn ra xa rồi buộc vào cán kiếm cái này mình sẽ giữ nó bên cạnh mình. Anh tin rằng, tòa tháp sẽ không thể đưa nó cho mình mà không có lý do, sẽ có lực dùng tới nó thôi. Một ngày lại một ngày, mình đã thắng một vài trận và những lính đánh thuê đồng minh cùng với tư tế đã lấy lại niềm tin. Han Sung Jun trở thành nỗi ám ảnh khiếp sợ cho U Linh Tử Giáo, chạy đi, là đồ tể, tên chiêu hồn sư khốn khiếp, cuối cùng ngươi cũng gọi lên ác quỷ, thật sự thì, ai cũng gặp nguy cơ trừ mình. Công việc của anh là chém giết U Linh Tử Giáo. Anh tự hỏi, có gì phải lo lắng sao? Cứ thế này, thí luyện sẽ kết thúc nhẹ nhàng bỗng người người la lên có chuyện gì với bầu trời thế nhìn kìa một màu đỏ tươi của máu tràn khắp bầu trời sung run quay đầu nhìn lên những vòng huyết vân đang tụ lại ở giữa lộ ra khoảng trống sung run bất an cảm giác này ánh mắt anh dữ tợn không thể nào Cột sáng từ trên trời phóng thẳng xuống quyền năng thần phạt đã giáng xuống thần phạt giáng xuống trung tâm của chiến trường đồng tử han sung run co lại nó nguy hiểm anh phóng người khiên phản đòn mở ra hết cỡ tấn khiên mỏng manh mở ra trước khi thần phạt chạm đất âm thanh nổ tung của đất đá ầm ầm chấn động trên bầu trời để lại một cái hố lớn được những tầng mây đỏ bao quanh han sung dung đã rút ra song kiếm anh khó khăn ổn định cơ thể giữa đống khói bụi ấn đường anh nhíu chặt hố lửa với phạm vi không hề nhỏ hình thành trên mặt đất sung run cau mày chật một tiếng đôi cánh trắng giang rộng cùng với vài sợi lông vũ bay xuống một tên xuất hiện giữa không trung con chó phục vụ cho thần bóng tối hắn trịch thượng ta có tin tốt cho ngươi sức mạnh thần linh trên người hắn bừng lên lòng nhân tử của thần vòng tròn đại diện cho thần chiến tranh xuất hiện trên đầu hắn đã giáng thần phạt lên cá nhân ngươi. Sung Jun phát cáu, như mình nghĩ, cảm giác từ lúc đó. Hệ thống thông báo, thần chiến tranh đã tiêu hết lượng lớn thánh lực để giáng lâm không hoàn chỉnh, trong khi ở tình trạng giáng lâm, thần không thể sử dụng thần thoại hay quyền năng của mình. Giáng lân xuống tông đồ tập sự Johan Nevia, cậu ta không thể hoàn toàn sử dụng thánh lực, mức độ thí luyện cá nhân tầng 15 của kẻ thách thức Han Sung Jun đã tăng mạnh. Ánh mắt Sung Jun sắc bén, thần chiến tranh, tháp thí luyện đã thấy mức độ khó trong thí luyện của kẻ thách thức Han Sung Jun là chấp nhận được, thí luyện sẽ không bị phá hủy, Sung Jun phản ánh ngươi không thể hỏi ý kiếm ta trước khi đưa ra quyết định được à thần chiến tranh ngạo mạn vậy là ta có thể tự tay tiêu diệt con chó này hắn tràn ngập sát ý chết đi cảm thấy hối hận vì đã thách thức một vị thần đi sung run hít sâu nếu không sử dụng hết sức mình mình sẽ gặp nguy hiểm kỹ năng gia tốc tức thời đã được kích hoạt kỹ năng phong nhã như gió đã được kích hoạt tốc độ đã tăng lên 70%, tiến trình cộng dồn kỹ năng 7 trên bảy kỹ năng tập trung chiến đấu đã được kích hoạt tập trung người dùng tăng gấp 20 lần quyền năng thượng huyết công pháp đã được kích hoạt ánh mắt sung run biến đỏ anh thầm nói tốt cứ thế này mình có thể kết thúc nhanh chóng nhưng sự thật trước mắt khiến anh phải hoài nghi nhân sinh sâu sắc cả khuôn mặt sung Jun bị kẻ kia bóp mạnh thần chiến tranh đập mạnh đầu anh xuống đất mũi kiếm ánh sáng được tạo ra nó không mất đến một giây đâm thẳng xuống người han sung Jun. máu tươi trong người anh theo miệng vết thương túa ra không kiểm soát mặt đất xung quanh bị tưới đẫm hệ thống thông báo bạn đã chết tâm trí han sung Jun rơi xuống không gian tối như mực những tia máu trên bụng anh vẫn bắn lên sung run mở mắt đúng rồi anh nghe thấy hệ thống thông báo, truyền nhận của vị thần đã giết chết bạn, trên bụng anh xuất hiện lỗ tròn xuyên qua, mình đã chết thật rồi. Những ký ức lần lượt như đèn kéo quân hiện lên, trong quá trình leo tháp của mình đã có nhiều việc khác nhau xảy ra, nhưng mình đã cố gắng để vượt qua tất cả các việc đó, thêm nữa là nhờ đó mình đã quen biết được rất nhiều người khác nhau. Dù thất bại hay thành công thì mình cũng đều đã cố gắng hết mình, đó là điều tất yếu của cuộc sống. Mình, đúng là như vậy, mình phải chấp nhận thôi, cái chết vốn dĩ như vậy. Cũng có thể là do mình chưa thể suy nghĩ thông suốt được màn đêm đen vô tận này đã cho mình cảm giác thật nhẹ nhàng yên tĩnh có người từ phía sau ôm lấy anh han sung run giật mình anh quay người hất kẻ kia ra người phụ nữ không mấy phật ý đừng lo hỡi đứa trẻ của ta ta không phải kẻ thù của con sung run cảnh giác ngươi là ai vậy người phụ nữ giới thiệu đây chỉ là một phần của ta được mô phỏng lại mà thôi nhưng việc con không nhận ra ta dù cho ta đã làm ra cuộc thánh chiến vì con thì đã làm ta cảm thấy khá buồn sung run nhíu mày vậy đây chính là thần hắc ám sao thần hắc má vươn tay đúng là con đã tìm ra được đáp án nhanh đó con đúng là đứa trẻ thông minh mà. Sung Jun gạt tay của bà ấy ra, anh khó chịu, đừng có chạm tay vào tôi. Thần hắc ám không để bụng, ừm, cũng chưa đến lúc thích hợp làm việc đó, nhưng con sẽ nhận ra sớm thôi, ta hoàn toàn không phải kẻ thù của con. Tòa tháp này đã cảm nhận được ta ở đây rồi, có lẽ ta cần rời đi thôi, hình dáng thần nhỏ dần, con càng tôn thờ ta thì con càng có nhiều sức mạnh. Khi con lại bắt đầu mở mắt ra, cơ thể Sung Jun sáng lên, thì mọi thứ xung quanh con sẽ thay đổi. Han Sung Jun đứng trong một biển kiếm, anh hạ mắt giống như đang trầm tư anh cầm lấy một thanh kiếm vị thần hắc ám đã mỉm cười với bạn người đó đã cho bạn quyền được sử dụng sức mạnh mà chỉ có những môn đồ tôn thờ mới có thể dùng được thần chiến tranh sau khi giết chết sung jun thì đã đứng lại một lúc thanh kiếm của hắn biến mất đây là kết thúc của kẻ dám thách thức thần linh đó một lỗ máu để lại trên ngực han sung jun đoàn linh đánh thuê cùng các tu sĩ thờ thần bóng tối nháo nhào ngài kiếm sĩ đã chết rồi chúng ta làm sao đây thần chiến tranh chán ghét phán xét đúng là lũ con người yếu đuối khi nãy nhân loại han sung jun đã tạo ra khiên phép để bảo vệ các ngươi nhưng giờ thì không có ai làm việc đó nữa rồi. Hắn tung cánh bay lên, các ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt của ta. Dây mất tình tĩnh gào thét, ngài kiếm sĩ. Khăn dạ xa buộc trên huyết kiếm tự tụt ra. Nó không ngừng mở rộng diện tích, chiếc khăn trùm lên người Han sung run, thần chiến tranh phòng thẳng lên trời. Bàn tay xảy ra dị trạng khiến hắn phải dừng lại, đúng rồi, cơ thể đó của một tông đồ ấy vẫn chưa thể ổn định sức mạnh để có thể làm được truyền nhân của ta. Ánh mắt hắn cao cao tại thượng, đúng là một cơ thể vô dụng. Thần chiến tranh đã chấm dứt tình trạng truyền nhân của bạn giờ hàn đau đớn đến nước mắt nước mũi túa ra hụ a à, gã thở dốc đây có lẽ là lần cuối mình có thể dùng được sức mạnh của thần chiến tranh rồi nếu như mình vẫn tiếp tục ở trong trạng thái truyền nhân để dùng sức mạnh ấy thì cơ thể này hẳn sẽ bạo thể mà chết nhưng mà gã sung sướng mình đã nhận được lời chúc phúc thánh chú của thần thánh nên giờ đây mình đã khỏe hơn rất nhiều rồi giờ hàn điên cuồng cười to giờ thì ta đã có sức mạnh của riêng ta trong tầng tháp này ta chính là tồn tại hùng mạnh nhất thần chiến tranh đã nhắn với giờ hàn chớ có sao nhãng mà hãy nhanh chóng thực hiện thần phạt ngay thôi giờ hàn cung cút vần lòi được rồi việc đó sẽ nhanh thôi tên nhân loại đó không thể phản chiến lại ta được đâu những người theo hắn ta cũng sẽ bị tiêu diệt mà thôi bỗng như một cột sáng chiếu thẳng lên bên cạnh hắn mây xung quanh tụ lại thành giải xoáy dơ lắp bắp cái cái gì thế này kỹ năng cấp ss hồi phục đã được kích hoạt do tác dụng kỹ năng bạn sẽ được hồi sinh sau khi hồi sinh bạn sẽ được chúc phúc cơ thể mờ ảo từ trong lớp mây mù đi ra bạn đã được hồi sinh bạn đã được thần linh ban cho một sức mạnh mới đó là bản chất của tử thần bạn đã được sử dụng thánh năng và bản chất của tử thần đã khắc sâu vào trái tim bạn những thương tích trước đó đã được khôi phục hoàn toàn. Thách đấu giả Han Sung Jun đã được công nhận là một tông đồ tập sự và đã đạt được sức mạnh của một vị thần. Mặc dù vẫn còn nhiều thứ để đạt được thành chân thần, thách đấu giả đã có thể sử dụng sức mạnh của một vị thần để chiến đấu với thánh ngôn được ban xuống. Những thánh ngôn đó là tử vong, bóng tối và cuồng nộ, tất cả sức mạnh của thần hắc ám cùng thánh ngôn đã được áp dụng. Giờ Han không tin được gầm to, không thể nào có thể như thế được, một môn đồ của thần hắc ám sao lại có thể xuất hiện tại chỗ này, ở đây rõ là không có hiện thân của thần hắc ám mà. Han Sung Jun khoác lên mình bộ chiến giáp với đỉnh đầu bốc cháy. Giờ Han không cho phép có kẻ vượt qua mình, nhưng tồn tại trong tầng tháp này ta vẫn là mạnh nhất. Một thanh chiến kích khổng lồ được hắn gọi ra, mũi kích nhắm thẳng xuống Han Sung Jun mà phóng mạnh. Han Sung Jun giơ lên một tay, hắc khí dần tụ lại thành một quả cầu. Anh ra lệnh, cắn nuốt, hắc khí cường thịnh từ lòng bàn tay anh phóng ra. Chiến kích trong giây phút bị hắc khí ăn sạch không chút dấu vết. Giờ Han nói mãi mới lên lời, "Sao? Cái gì?" Mũ giáp dần lui đi để lộ gương mặt Sung Jun bên trong, "Ngươi là?" ánh mắt anh rét lạnh ta nhớ ra rồi ngươi là kẻ thù đã giết ta Dơ vội vàng cất cánh bay đi chết tiệt sung run gọi ra huyết kiếm anh tính toán khoảng cách đến chỗ tên Dơ han bảy mươi mét hệ thống xác nhận bạn đã dùng thánh ngôn tử vong bản chất của tử thần đã hòa nhập với thánh ngôn tử vong làm cho thần lực hắc ám trong bạn đã được tăng lên rất nhiều hắc má tụ lại trên lưỡi kiếm chết đi cơ thể Dơ bị cắt làm đôi trong ánh mắt hắn tràn ngập bàng hoàng không thể tin sung run nghĩ đúng là sức mạnh này quá lớn và khủng khiếp hơn rất nhiều so với kiếm kỹ của nam gung húc hệ thống thông báo hình dạng dưới một vị thần hắc ám của bạn đã phát huy được sức mạnh của mình sung run thở phào cuối cùng cũng xong rồi giờ mình đã thành một môn đồ của thần hắc ám khi tên này không phải là một truyền nhân của thần chiến tranh thì mình có thể hạ gục hắn một cách dễ dàng anh quay người giờ hắn đã bị trẻ đôi rồi chắc là sẽ không khôi phục được nữa rồi những môn đồ của hai giáo phái cũng đã rời đi cả rồi mình có lẽ cần phải lên đường ngay thôi những người lính khác có thể sẽ cần đến sự trợ giúp của mình trận chiến của bọn họ vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước khi anh đang định rời đi thì hai nửa của tên dơ han bỗng dưng ghép lại với nhau trên người hắn vẫn để lại dấu vết bị xẻ đôi giọng thần chiến tranh từ người hắn phát ra chết tiệt ta không nghĩ ngươi lại có được sức mạnh của đệ tử thần hắc ám nhưng dẫu sao ngươi cũng không thể nào hạ gục ta một cách dễ dàng như thế đâu trong mắt dơ han sau một hồi chạy sùng sục thi biến thành màu đỏ thần chiến tranh đã quay lại ta sẽ tiếp tục chiến đấu với ngươi bằng chính sức mạnh của mình lần này ngươi sẽ không đơn giản hạ gục được ta đâu sung run kinh hãi hệ thống nhắc nhở còn không giờ 12 phút 47 giây trước khi bạn khôi phục lại trạng thái bình thường. Cảm tử, khi tên môn đồ của thần chiến tranh vừa đưa tay lên, một loạt cây thương lần lượt vây quanh hắn ta. Thấy vậy, Sung Jun liền nghiến chặt răng giận dữ, đó là những cây thương đã giết chết mình lúc trước ư? Ừ. Anh kích hoạt kỹ năng ý chí bất khuất và thần thoại chiến binh cảm tử, hiệu ứng đặc biệt kiên cường cũng được kích hoạt, tất cả năng chỉ số tăng 18. Tiếp đó, hướng ngón tay trỏ xuống dưới, những cây thương theo đó cũng ầm ầm phi xuống. Nhân lúc đó, Sung Jun cũng dịch chuyển đến một vị trí khác, tránh để cho những cây thương làm bị thương bản thân. Vừa tránh được thương thì một luồng khí vàng từ đâu áp sát anh. May mắn Sung Jun cũng đã nhanh chân tránh kịp thời trước khi luồng khí vàng phát nổ. Anh lảo đảo giữ cân bằng, bỗng một bàn tay của ai đó giữ anh lại. Đó không ai khác chính là tên tóc đỏ, môn đồ của thần chiến tranh. Ánh mắt tóc đỏ hung hăng nói lớn, nghiền nát hắn. Trước tình huống nguy cấp này, Sung Hun thoáng chốc đổ mồ hôi hột. Tên tóc đỏ đập mạnh hai cánh vào nhau, tiếp đó vươn về phía Sung Jun nhằm tóm gọn anh. Sung Jun ánh mắt kiên định hét lên, ra đam chung gu đôi cánh của tóc đỏ liền bị phân ra thành nhiều mảnh sự việc đảo chiều quá nhanh khiến tên tóc đỏ kia chưa kịp định thần lại sung Jun bất giác giơ huyết quỷ trong tay lên cao huyết quỷ này vậy mà phát ra tiếng cười man dợ ha hả cuối cùng đã đến lúc ta được tỏa chưa kịp vui vẻ bao lâu đôi cánh của tóc đỏ đột nhiên tự hồi phục lại huyết quỷ trong tay sung Jun kinh ngạc thốt lên hả đó là một vị thần ư sao lại có một vị thần nào lại sáng xuống ngay tại thì luyện bình thường lúc này chứ sao độ khó của thí luyện đột nhiên cao ngất trời thế sung run đáp chuyện dài lắm nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi hãy dùng toàn bộ năng lực hỗ trợ ông có lên tôi huyết quỷ tiếp lời chuyện này đâu phải chỉ dùng mỗi năng lực là xử lý được đâu chứ khoan ngươi đã thành một tông đồ lồi ư sung Jun gấp gáp thúc giục mau lên giờ không phải lúc tán nhảm vừa nói tới đây một cánh tay và một bên chân anh đã bị luồng khí vàng của tóc đỏ chém đứt lìa sung Jun căng thẳng đổ mồ hôi hột trước mặt anh tên tóc đỏ đang giang rộng tay tạo lập một luồng khí vàng lớn ngay đỉnh đầu tiếp đó tung thật mạnh về phía sung Jun. kỹ năng nhược huyết nhanh chóng được kích hoạt giúp nam chính có thể cân bằng cơ thể tạm thời thoát khỏi nguy hiểm huyết quỷ khen ngợi sung run tốt lắm ta sẽ cho ngươi mượn toàn bộ sức mạnh của ta hệ thống hiện lên thông báo kích hoạt kỹ năng chủ hồn chân thượng huyết ma kiếm bùng nổ ma thuật a cộng năng lực ma thuật trong cơ thể bạn đã tăng kích hoạt kỹ năng chủ hồn chân thượng huyết ma kiếm gia tăng suy nghĩ trở nên nhanh nhẹ hơn phản ứng của bạn đã được gia tăng nhiều lần kích hoạt kỹ năng chủ hồn chân thượng huyết ma kiếm tiểu tâm b cộng một kỹ năng phụ đã được tạo ra để hỗ trợ lưu chuyển ma thuật nhanh hơn độ bền của chân thượng huyết ma kiếm đang giảm 0,4% mỗi giây chủ hồn chân thượng huyết ma kiếm có thể biến mất nhìn huyết kiếm đang dần tan biến sung dun ngơ ngác cái gì cứ tưởng ông ta chỉ được cái mõm thôi chứ nhưng chất lượng búp hiệu ứng thế này thì kinh thật đấy nhưng mà chiến đấu trực diện với hắn vẫn hơi quá sức với mình nghĩ vậy anh bay thẳng lên trời cao xuyên qua đám mây ngay trước mặt tóc đỏ đứng trên tầng mây huyết quỷ thúc giục sung du sử dụng cái đầu đi ngươi sẽ câu thêm được chút thời gian đấy sung Du tiếp lời thân với trả thánh nói cho tôi gì đó có ích trong tình huống này đi tóm tắt là được nhanh lên huyết kiếm đáp khoan ta cần thời gian để suy nghĩ hừng để xem phải rồi không đó là điều không thể nào cái đó cũng không được sung run nóng lòng lên tiếng ê lão già tên tóc đỏ vậy mà đã đuổi kịp hai người nhìn hắn đứng lù lù trước mặt sung run giật bắn mình hắn phóng ra hai quả cầu khí vàng cất giọng mạnh khỏe rẻ tiền đó không qua mặt được ta đâu ta sẽ thổi bay luôn để ngươi không thể tái tạo được nữa sung run liếc nhìn huyết quỷ rối rít nói tôi sắp phát điên rồi huyết quỷ bấy giờ cũng nghĩ thông hiểu rồi sau khi phân tích kỹ năng của hắn bằng bộ não thiên tài của ta ngươi bây giờ có thể đánh bại con quái vật đó bằng niềm tin sung run bất lực nói vu vơ ai mà chả biết huyết quỷ nhấn mạnh ta chỉ nói ngươi của bây giờ thôi mà sử dụng sức mạnh của thần đi dùng thần tính dù còn giới hạn nhưng khi ngươi trong trạng thái tông đồ ngươi có thể sử dụng sức mạnh đó ta sẽ ra hiệu khi thời điểm tới bây giờ ngươi chỉ cần sử dụng cảm quan để cảm nhận không gian xung quanh và khiến hắn hạ cảnh giác thôi hãy nhớ ngươi chỉ có một cơ hội hệ thống nhắc nhở còn một phút 19 giây trước khi bạn trở lại trạng thái bình thường sung run dùng hết sức bình sinh vung hai thanh kiếm về phía trước tên tóc đỏ nhẹ nhàng tránh sang một bên tránh né đòn tấn công của anh anh liếc nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm như dao găm điên cuồng vung kiếm khí về phía đối phương nhưng đều bị hắn tránh được tóc đỏ bật cười ha hả hắn khiêu khích sung run tôi nghĩ thử kiếm thuật dễ đoán đó sẽ trúng được ta sao nhân lúc đối phương mất cảnh giác nam chính tiếp cận hắn ta tung ra bạch kiếm chạm hải lần này tóc đỏ không thể cười được nữa lời nói ban nãy liền bị vào miệng một bên cánh bị chém đồng nghĩa với việc tên này mất thăng bằng lao vù vù xuống dưới hắn la lên hở ừ, đây là gì tiếp đó là liên tiếp những âm thanh đau đớn vang trời bên bánh còn lại của TCS đỏ cũng bị Sung Jun lần nữa đốn đứt đôi. Nhưng chuyện sau đó còn khiến Sung Jun bất ngờ hơn. Tên tóc đỏ kia vậy mà lại dai hơn đỉa, hắn nắm chặt tay, tạo lập ra thứ pháp trận màu xanh kỳ lạ. Tóc đỏ cười khẩy nói với nam chính, thú vị đấy. Sung Jun tròn mắt đứng hình mất 5 giây, huyết quỷ nhắc như anh, chuẩn bị đi. Hắn đang đến đấy, quả nhiên là vậy, tên tóc đỏ kia lại lần nữa phóng luồng khí vàng quen thuộc về phía nam chính. Không những một luồng mà là liên hòa kích, hai bên lúc này đã ở khoảng cách rất gần. Giây phút đó, sung run như khựng lại anh có cảm giác không thể cử động được trong thâm tâm thầm nghĩ kiếm của mình đang bị không gian kìm giữ lại tên khốn này hắn ngay lập tức bắt chước thất thức bạch kiếm chỉ qua một lần chứng kiến ư người nghĩ ta sẽ để yên ư nếu mình bù lại bằng bạch kiếm chết hư không thì có thể huyết quỷ cắt ngang không đừng để cứ để bị đánh chúng đi sung run nghe vậy hoang mang hỏi hả ê ông đang nói cái huyết quỷ khẳng định chắc nịch tin ta đi cứ ở yên đó sung run đành nghe lời thâm tâm thầm chửi chết tiệt đúng lúc này một luồng khí huyết bỗng trào ra từ thân thể nam chính vây quanh anh nó như một vòng chắn ngăn chặn sự tiếp cận khoảng cách gần giữa anh với tên tóc đỏ tên tóc đỏ lên tiếng người nghĩ người có thể chặn nó với khả năng của mình sao nhận thấy thời cơ đã chín mùi huyết quỷ nói với nam chính ờ xong lúc đó nhận chưa đó và sử dụng thần tính sung run làm theo lời huyết quỷ nhận chọn một kích của tóc đỏ quả nhiên một diễn biến mới xảy ra khiến tên tóc đỏ tròn mắt hệ thống liên tiếp thông báo sử dụng thần tính bất tử bỏ qua hạn chế không thể hồi phục và những phán quyết gây ra cái chết lập tức huyết quỷ nói tiếp tên đó hắn không thể chặn được huyết khí bao trùm đâu nó có thể khiến hắn mất cảnh giác và tạm thời hạn chế hành động của hắn lại sau vài giây tóc đỏ đã bị khống chế bởi huyết khí hắn gồng mạnh tay khiến lớp khí huyết dặn nứt dần huyết quỷ nhắc nhở sung run lớp giam cầm đó sẽ không được lâu đâu nhanh tiêu diệt tên điên nó. sung run nghĩ thầm bởi vì tông đồ hóa thánh lực tiêu hao nhanh quá mình chỉ có thể sử dụng thần tính một hay hai lần nữa thôi nhìn thấy tên tcs đỏ sắp phá khỉ vòng vây huyết khí sung run cũng không thể nghĩ nhiều nữa anh sử dụng thần tính tử vong quyết tâm hạ gục đối phương hệ thống hiện lên tử vong tuyệt đối đã được yểm vào kiếm của bạn nhắc kiếm khí nhanh chóng bay đến chỗ tên tóc đỏ dứt khoát chặt đứt thủ cấp của hắn ta huyết quỷ nói với sung run giờ là lúc hành cánh tay của tên kia vậy mà vẫn có thể cử động ngọ nguậy sau vài phút hắn đã phá vỡ vỏ khí huyết tẩu thoát nhìn tên không đầu khua tay múa chân trước mặt huyết quỷ kinh ngạc thốt lên cái gì tóc đỏ nhún vai nói với hai người dù đây chỉ là một phần nhỏ thành lực ta có ngươi nghĩ rằng giới hạn cơ thể của một thần tính lại có thể giống như con người bình thường được à hết cách sung run ngấm ngầm sử dụng liên song kích kỹ năng tiên giao kiếm pháp hiệu ứng đặc biệt liên song kích đã kích hoạt nam chính tiếp tục ra đòn về phía đối phương khiến hắn không kịp phòng bị la lên cái gì khoan đã ta chưa bao giờ thấy thứ sức mạnh này ở tầng 13. ba dứt câu hắn đã bị sung run băm vằm thành nhiều mảnh không cách nào hồi sinh kết thúc cuộc chiến như mọi khi hệ thống gửi đến thông báo chúc mừng kèm phần thưởng chúc mừng bạn đã hoàn thành tầng 10 năm của tháp thi luyện Phần thưởng hoàn thành vòng tay bảo vệ của thần vô danh S đã được chuyển vào hành trang, bạn đã nhận được phần thưởng hoàn thành 100.000 điểm. Bạn đã nhận được phần thưởng hoàn thành thêm 5.000 SP, phần thưởng hoàn thành thêm thần ngọc của thần vô danh F đã được chuyển vào hành trang, làm ơn di chuyển đến phòng chờ. Sung run thở phào nhẹ nhõm, ha ha, nó thật sự kết thúc rồi. Anh mạnh dạn trượt từ trên cao đáp xuống đất. Khoảnh khắc này nhìn anh giống như một vị thần thực thụ. Âm thanh hệ thống lại vang lên, bạn đã đạt được thành tựu tái sinh, tất cả khả năng tăng lên 4, bạn đã đạt được thành tựu phản nghịch, tất cả khả năng tăng lên 4 tất cả kỹ năng của chủ hồn chân thượng huyết ma kiếm đã tắt độ bền của chủ hồn chân thượng huyết ma kiếm đã giảm xuống 9,4%. sung run liếc mắt hỏi thăm huyết quỷ ngươi ổn chứ huyết quỷ xuất hồn phía sau lưng lẩm bẩm kỳ thật ngươi nghĩ ta sẽ ổn á tự nhiên phải đối đầu với một thần sử dụng giáng lâm người may là không phải giáng lâm hoàn toàn đấy nếu không cả hai ta đều chết rồi nhìn bộ dạng của huyết quỷ su dung ngạc nhiên hỏi đam chung gu ngươi là nữ á giọng như đàn ông thế mà đam chung gu tiếp lời có đánh giá người ta như thế người đứng trên đỉnh huyết quỷ giáo bằng thứ tầm thường như là giới tính nghe giọng điệu này sung run liền ngoan ngoãn khép nép đáp à vâng khoan nhưng mà người ban đầu đã có khả năng hiện thân la thế này rồi à đam chun gu phủ nhận đương nhiên là không không biết là tại sao nhưng ta nghĩ đó là do ảnh hưởng từ ngươi và thành lực trong cơ thể của ngươi cũng như của ta hòa hợp được bao nhiêu đó là suy nghĩ của ta dù sao ta không thể duy trì hình dạng này được lâu nên nhanh làm câu chuyện đi vừa nói cô ta vừa đưa bàn tay ra hút hết máu trên mắt đất tiến lại gần nam chính dung run mơ hò hỏi công chuyện ư Dam chun gu thẳng thắn giải đáp hấp huyết cô ta vận ra luồng sáng trong tay lượng máu được hút vào trong cơ thể với tốc độ ngày càng nhanh âm thanh hệ thống vang lên hiệu ứng đặc biệt của chân thượng huyết ma kiếm a hấp huyết đã được kích hoạt hấp thụ tâm đồ triển vọng dơ haneva thẳng hạng của vật phẩm nên hai nghìn trên bốn bằng cách hấp thu máu tông đồ triển vọng dơ haneva kỹ năng được khảm khuếch đại thần tính b đã được khám vào vị trí hút máu chuyên biệt xong việc Dam chun gu nói với nam chính đây là hấp huyết hình dạng ban đầu của ta hiệu quả của kỹ năng này cao hơn trước nhiều. Dù sao tại sao ngươi lại phải chiến đấu với thần ngươi sẽ phải kể với ta sau, giờ sau khi sử dụng kỹ năng ta buồn ngủ rồi. Nói chuyện sau, nói tới đây, cô ta nhanh chóng nhập thân trở lại huyết kiếm, sung Jun đứng thất thần một hồi lâu. Anh đột nhiên chú ý đến thi thể của tên Zerhaneva, bỗng cái cánh bị đứt lìa của hắn lại chuyển động. Sung Jun tròn mắt hốt hoảng, anh tự hỏi, hắn vẫn chưa chết, cái gì? Nhưng mình đã thấy tin nhắn thông báo hoàn thành thi luyện rồi cơ mà. Chút thân xác sót lại của Zerhaneva run rẩy gồng dậy, nhãn cầu trừng lên nhìn nam chính đầy thù hằn nói lớn khốn nạn làm sao tin nhắn hệ thống gửi đến đúng lúc điều kiện hoàn thành thí luyện dẫn dắt thánh chiến thành công trong thời gian giới hạn nam chính tự hỏi tên này bởi vì hắn không thể làm gì nữa nên tòa tháp mới quyết định là thí luyện hoàn thành rồi à mình nhớ là thấy tin nhắn một lượng lớn thành lực đã được trả lúc vị thần thẩm tra gặp mặt riêng với mình và chiến thần phải trả một lượng lớn thánh lực để giáng lâm nếu thêm nữa thì quá nhiều giờ haneva gào lên ta nhất định nhất định giết người đừng nghĩ thế này là kết thúc sung run thẩm nghĩ một thứ mình học được sau khi tông đổ hóa người nhận được thành lực không có dấu vết của thần nhận được cơ hội tới được tầng thứ của thần nếu như vậy lý do mà chiến thần ác cảm với mình bởi vì hắn sợ một thần tính mới được sinh ra giờ mọi thứ đã rõ ràng chiến thần đã sử dụng sáng lâm để cố giết mình nghĩ vậy anh lần nữa dùng kiếm kết liễu cái thân xác yếu ớt trước mặt dù đã kiệt quẹo nhưng giờ Hanneva vẫn cố nói với nam chính nhưng ngươi chỉ là con chó của tòa tháp thôi ta sẽ khiến người hối hận vì đã tìm kiếm thần tính Sung Jun vẫn tiếp tục đắm chìm trong dòng suy nghĩ và mình sẽ giết bất kỳ ai là kẻ thù đó là tất cả điều mình cần làm tin nhắn hệ thống gửi đến động thiên kiếm đã hủy thử rất khó bị phá hủy hạng được thăng lên a cộng trước khi biến mất dư haneva còn thể độc nhất định ta nhất định sẽ xác người lần tới sung Jun không để tâm ra lệnh cho hệ thống thôn phệ sử dụng thần tính hắc ám thôn phệ mục tiêu hắc ám chỉ định bạn đã hấp thụ linh hồn của tông đồ triển vọng dư haneva độ thành thạo tăng lên bảy bảy sung Jun trầm ngẫm nghĩ như dự đoán linh hồn của kẻ được sử dụng làm trung gian cho việc sáng lâm của thần rất giá trị Chà, không có vẻ như chiến thần đã chết. Hệ thống nhắc nhở anh, vì đã hấp thụ linh hồn mạnh hơn bạn, phán quyết chiết xuất quyền năng đã bắt đầu, phán quyết thành công. Quyền năng tồn tại trong linh hồn tông đồ triển vọng Zhaneva đã được xác nhận, chiết xuất quyền năng từ linh hồn. Quyền năng tốc biến B đã được khảm vào linh hồn của Han Sung Jun. Bạn có thể di chuyển ngay lập tức tới vị trí trong tầm mắt, nhận được thông tin, Sung Jun không khỏi tròn mắt ngạc, ngay lập tức dịch chuyển đến nơi mà mình muốn. Anh khuỵ gối giang cánh, vậy thì, thời gian còn lại cho đến khi giải trừ tông đồ hóa, không giờ không phút không giây, đã hết thời gian bộ giáp bên ngoài sung run tan biến đã giải trừ tông đồ hóa cơ thể sung run lảo đảo anh đổ dầm xuống đất từ khóa thần tính tử vong hắc ám và bất tử đang biến mất tiếng bước chân rầm rập sung run giật mình người phía trước anh quay đầu thúc giục này han sung run nhanh chân lên han sung run cảm thấy có điều gì không đúng lắm trái bóng kéo tấm lưới căng lên tiếng hò reo vui mừng vang khắp tê bỗng dưng một thứ gì đó đập mạnh xuống bàn tay khổng lồ với móng tay sắc nhọn đè chết mấy người bên dưới đồng tử trong mắt Han Sung Jun co rụt lại, thân ảnh cao lớn của con quái vật kia bao phủ lên anh. Một con quái vật sáu tay có vòng sáng trên đầu, ánh mắt nó đỏ ngầu quan sát xung quanh. Sung Jun cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu trong mình. Bàn tay khổng lồ màu đồng của con quái vật kia vồ đến, máu tươi trước mặt Sung Jun bắn lên. A, à, cứu tôi với! Han Sung Jun hoảng hốt hét to. Không, anh mở bừng mắt trên giường. Han Sung Jun bật người dậy thở dốc. Ư, ừ, giấc mơ làm mình khó chịu quá, mình đã ngất đi sao? Hệ thống vang lên, nhờ vào quyền năng tâm tự bàn thạch mọi cảm xúc không ổn định đang biến mất sung run mở cửa lều bước ra mọi người đang tụ tập trước cửa lều của anh thấy anh bọn họ hò reo anh hùng của chúng ta vị cứu tinh của giáo phái thần bóng tối tóc đỏ đi đến chỗ anh tôi xin lỗi cậu sung run nghi hoặc tóc đỏ bày tỏ từ trước tới giờ đã nói chuyện vô lễ với cậu xin hãy bỏ qua cho tôi chỉ huy dây nơ đã kể cho tôi nghe tất cả rồi có người thốt lên tông đồ bước chân của người đó run rẩy cậu có thật là vị cứu tinh của giáp phái thần bóng tối không tổng linh mục quỳ sụp xuống tông đồ của thần bóng tối Tại sao cậu không giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian qua, trong khi chúng tôi phải chịu đủ mọi khổ đau? Han Sung Jun im lặng không nói. Anh đi đến trước mặt tổng linh mục rồi đỡ ông ấy lên, muốn làm việc gì cũng phải lựa đúng thời điểm, để dụ được tông đồ của huyết ma giáo lộ mặt, tôi không còn lựa chọn nào khác. Vinh quang của cuộc thánh chiến đã thuộc về giáo phái thần bóng tối chúng ta rồi. Tổng linh mục nghe những lời anh nói mà ngây ngốc, xin đừng rơi lệ nữa. Đã kích hoạt kỹ năng mị lực tuyệt đối, bây giờ Sung Jun trong mắt ông ấy như một vị thần, tất cả đều đã được thần bóng tối định rước, tôi chỉ làm theo ý chỉ của ngài ấy thôi đám đông đã rơi vào trạng thái bất thường tôn thờ nhờ trạng thái bất thường tôn thờ khả năng phán đoán của họ đã giảm đáng kể và họ nhận thức rất rõ ràng về sự hiện diện của bạn tất cả đều nhìn nam chính bằng đôi át sùng bái ô tông đồ thần thẩm tra cảm thấy ấn tượng và nói rằng kỹ xảo lừa dối của bạn khá tinh vi thần bóng tối cảm thấy thỏa mãn bởi hành động của bạn và đang cười vui vẻ quyền năng thu phục lòng tin đã kích hoạt mạnh mẽ đang thu thập lòng tin đối với bạn trong khu vực sức mạnh từ lòng tin của mọi người được thu lấy đã tích lũy đủ lòng tin để tạo ra một thần thoại đang tính toán thần thoại phù hợp với lòng tin của những tín đồ trên kết quả thực tế, sung run hưng phấn, thông báo tạo lập thần thoại. Bạn đã hoàn thành thần thoại, vị cứu tinh đầu tiên, thần thoại vị cứu tinh cuối cùng đang được tích lũy vào thánh lực của bạn, sức mạnh thánh lực tràn vào trong cơ thể sung run. Khi thách đấu giả Han sung run kích hoạt thần thoại trên, hiệu ứng cứu rỗi sẽ được thêm vào, khi dùng hành động tốt đẹp để cứu người yếu hơn, mọi năng lực sẽ được gia tăng dù chỉ một chút. Khi thách đấu giả Han sung run kích hoạt thần thoại trên, hiệu ứng cầu đạo sẽ được thêm vào, khi được một giáo phái tôn thờ, thánh lực của bạn sẽ tăng lên dựa trên số lượng tín đồ. Sung Jun phất tay, thế nhé mọi người, nhớ giữ gìn sức khỏe. Nói rồi anh kích hoạt đôi cánh rồi bay vút lên trời. Tất cả đồi roi theo anh cho đến khi bóng dáng anh biến mất, tông đổ. Sung Jun xác định phương hướng, thế nên đi đến cái nơi mà mình đã ngất đi. Anh nhìn xuống, kia rồi, cánh cổng của tầng 15. Sung Jun thu hồi cánh rồi nhảy xuống. Anh thở phào, mình chưa bao giờ phải trải qua thí luyện dài thế này, trời ạ, à, mình sẽ bắt đầu thực lòng quan tâm đến họ mất. Anh bước vào cánh cổng, bạn đã vào phòng chờ của tầng 16, đã xóa bỏ hạn chế thông báo của quản trị viên. Quản trị viên Thiết Huyết Bạo Vương cảm thấy nhẹ nhõm mặc dù bạn vẫn còn sống, quản trị viên Bạch Hạc Kiếm Sư vừa khóc vừa nói rằng bạn đã vất vả rồi. Quản trị viên Thiết Huyết Bạo Vương đang mời bạn đến lãnh địa của quản trị viên, quản trị viên Bạch Hạc Kiếm Sư đang mời bạn đến lãnh địa của quản trị viên. Sung Dung ngồi xuống giường, xin lỗi đang làm hai người lo lắng, nhưng tôi sẽ gặp hai người sau. Anh tập trung suy nghĩ, thánh lực, thánh lực tích lũy trong trái tim mình chỉ đơn giản là một khái niệm dựa trên cái giá phải trả có thể sử dụng cho thần thoại và quyền năng và nhiều thứ đã thay đổi rồi thông qua tông đồ hóa mình đã trải nghiệm qua trạng thái giả thần và có thể sử dụng thánh lực một cách trực tiếp ngọn lửa đen cháy trên đầu ngón tay anh sau một khoảng thời gian thì thánh lực của mình đã trở thành màu đen nghe đâu là có liên quan đến năng lực của thần chết Hắc khí cuộn trào xung quanh bàn tay anh sung run muốn thử nghiệm sức mạnh của nó một chút bàn tay anh đấm mạnh xuống nền gạch thứ sức mạnh to lớn của nó khiến anh phải bất ngờ bức tường của phòng chờ thường sẽ khôi phục lại ngay lập tức sau khi chịu bất kỳ đòn tấn công nào nhưng giờ lại không khôi phục nói đúng hơn là tốc độ khôi phục chậm hơn thấy rõ. Anh nhếch môi, thú vị thật, phần thưởng của thí luyện tầng 15, vòng tay bảo vệ của thần vô danh cấp S, vòng tay do vị thần vô danh sử dụng để phòng hộ khi còn sống. Khi người dùng chúng phải đòn tấn công không thể ngăn chặn, hiệu ứng đặc biệt ưu tiên phòng thủ sẽ được kích hoạt. Khi hiệu ứng đặc biệt ưu tiên phòng thủ được kích hoạt, vòng tay sẽ loại bỏ tác động của đòn tấn công không thể ngăn chặn được. Tuy nhiên, hiệu ứng đặc biệt này có giới hạn sử dụng và số lần sử dụng hiện có là 4. Thần ngọc của thần vô danh cấp S cộng, viên ngọc mà thần vô danh đã rót thánh lực vào khi còn sống, khi được chỉ định một mục tiêu và rót thánh lực hiệu ứng đặc biệt phong ấn tuyệt đối sẽ được kích hoạt khi hiệu ứng đặc biệt phong ấn tuyệt đối được kích hoạt bạn có thể phong ấn kỹ năng mạnh nhất của đối thủ tuy nhiên hiệu ứng đặc biệt này chỉ có thể sử dụng một lần và thời gian phong ấn không dài sung du nhận xét cả hai thứ đều là cấp s cộng nên cũng khá hữu ích đấy nhỉ hệ thống nhắc nhở bạn có được linh hồn của tông đồ triển vọng johan nevia nên mọi chỉ số của bạn sẽ tăng sức mạnh đã được cộng thêm 4 điểm nhanh nhẹn đã được cộng thêm 6 điểm độ bền đã được cộng thêm 4, ma lực đã được cộng thêm 7, sức chịu đựng được cộng thêm 3. Bạn đang hấp thu một trong những kỹ năng mà tông đồ triển vọng Johan Nevia sở hữu, đã đạt được kỹ năng tiếng hét của cường giả cấp B trừ. Sung Jun thất vọng, cái này so với những khó khăn mà mình phải chịu thì chẳng bỏ chút nào, sau này mình dâng nó lên bệ thờ để tăng cường thần lực vậy. Đang chiếm lấy thần tính bên trong linh hồn của tông đồ Johan, các điều kiện của quyền năng thánh lực đã được đáp ứng và kích hoạt. Đang thử chiết xuất thần tính, chiết xuất thần tính thành công, Sung Jun ồ một tiếng. Anh có thể cảm nhận, thần tính của mình tăng lên nhiều rồi. Anh nói, nhiệm vụ hệ thống hiển thị cách đấu giả Han Sung Jun đang xem nhiệm vụ bạn đã nhận được nhiệm vụ từ tổng cộng 7 quản trị viên quản trị viên kẻ thống trị thiên đường đã giao nhiệm vụ hòn đảo của kẻ thống trị thiên đường quản trị viên thần tính truy giả đã giao nhiệm vụ truy giả chi lộ quản trị viên anh hùng hắc đảo đã giao nhiệm vụ thảm họa của đảo sau đó là một lượt các nhiệm vụ khác Sung Jun cảm thán nhiều quản trị viên giao nhiệm vụ quá thôi vậy mình cũng đâu có mất gì thế này nghĩa là mình có thêm nhiều sự lựa chọn thôi anh đứng trước các nhiệm vụ trầm tư suy nghĩ ánh mắt anh dừng lại ở một nhiệm vụ Quản trị viên quân binh thế giới suy tàn đã giao nhiệm vụ vị cứu tinh của tận thế, phần thưởng khi hoàn thành, có thể gắn một vật phẩm thuộc tính tuyệt đối không bao giờ bị hư hỏng, tối đa hai lần, điều kiện hoàn thành, làm ra một quyết định lựa chọn mà bạn sẽ không hối hận. Sung Jun có hứng thú với nhiệm vụ này, mình còn đang thắc mắc làm sao để nhanh chóng khôi phục lại độ bền của Thiên Huyết Ma Kiếm, vì lần này nó bị chủ hồn sử dụng quá độ. Anh nhấn vào chọn nhiệm vụ, may mắn ghê, bạn đã chọn nhiệm vụ vị cứu tinh của tận thế, thí luyện cá nhân của tầng 16 đã đổi thành vị cứu tinh của tận thế các quản trị viên khác sẽ bị hạn chế theo dõi thí luyện và chỉ có một vài quản trị viên được cho phép mới có thể xem thí luyện. Bắt đầu thí luyện tầng 16, thời gian còn lại 48 ngày, chủ đề của thí luyện hiện tại là chiến binh. Điều kiện vượt qua thí luyện làm ra một lựa chọn mà bạn sẽ không hối hận trong thời hạn thí luyện, điều kiện vượt qua thí luyện cái chết của thách thức giả hoặc hết thời gian thí luyện. Phần thưởng của thí luyện có thể gắn cho hai vật phẩm thuộc tính tuyệt đối không bao giờ bị hư hỏng, hình phạt khi thất bại thí luyện không có. Sung run tỉnh lại trên một chiếc giường gỗ, ừ, cơ thể mình. Mặt anh tái mét, đau quá, cơn đau kinh khủng này là sao hệ thống nhắc nhở bắt đầu nhiệm vụ vị cứu tinh của tận thế đã hạn chế trang bị bạn có thể sử dụng và một vài trang bị đã được chuyển vào kho đồ của bạn thách thức giả han sung jun sở hữu một kỹ năng không phù hợp với độ khó của nhiệm vụ tất cả các chỉ số đã được cố định ở 50 và sẽ không thay đổi cho đến khi kết thúc thí luyện tuy nhiên những kỹ năng phát triển đạt được trong trò chơi sẽ được tính toán lại sau khi kết thúc thí luyện sung jun rên rỉ ngồi dậy cơn chóng váng làm anh tái mét mặt run rẩy dùng tay bịt miệng anh dùng cả hai tay lẫn hai chân chạy bò ra ngoài Ai đó đứng sau anh lên tiếng, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi. Sung Jun nhìn người đó, đã xảy ra chuyện gì? Cơn đau trong người anh đánh úp khiến anh không thể kiềm chế la lên, "A, à, cô gái dường như là người tộc tinh linh khuyên nhủ, đừng gắng sức quá, lát nữa tôi sẽ gọi những đồng đội khác. Họ đến nhanh thôi, nên cậu cứ chờ đi, nè in. Sung Jun quay đầu nhìn bóng dáng phản chiếu của mình dưới vũng nước, khi nhìn thấy khuôn mặt mình dưới vũng nước hệ thống thông báo quản trị viên quân binh tàn thế đang nhìn bạn một cách trống rỗng, thì ra trong thí luyện này, ở nhiệm vụ cứu tinh của tận thế Sung Jun vào vai một nhân vật tên là Nêu. Tuy nhiên Sung Jun cảm thấy rõ ràng tình trạng cơ thể của bản thân đang rất tệ. Và Thanh Thiên Huyết Ma Kiếm, vật phẩm chính và toàn bộ những vật phẩm bảo vệ đều bị phong ấn nên Sung Jun không thể dùng chúng được. Từ giờ sẽ gọi Sung Jun như tên trong thí luyện để tiện theo dõi. Nêu từ từ đứng dậy anh nghĩ bụng sẽ hơi đau. Thả hết mình diễn tròn vai nhân vật tên Nêu này, còn hơn là hấp tập hồi phục cơ thể bằng nhược huyết. May mắn là mình vẫn còn vật phẩm đã mua để đề phòng. Vật phẩm Nêu nhắc đến là bịt mắt phát hiện của kẻ thù B cộng, 92.000 SP, người sử dụng sẽ cảm nhận được sắc khí khi nó hướng về họ. Còn có cả găng tay tự chế của nhà thám hiểm B 85.000 SP giúp Sung Jun hay trong thí luyện này là nêu thích nghi với tình huống không quen thuộc. Sung Jun nghĩ rằng cái bịt mắt phát hiện kẻ thù này có chức năng phát hiện được địch, nó sẽ đặc biệt hữu dụng. Bỗng dưng có hai người trong đội tiến đến với vẻ mặt rất vui mừng, người đàn ông tóc rêu cảm thán, nêu, ơn trời, cậu tỉnh lại rồi. Ông bác tóc dài có râu thì bảo rằng đúng là phép màu, nhẹ nhõm thật, như kỳ vọng từ tông đồ được lựa chọn bởi Long Thần. Nêu đưa tay lên vẫy vẫy tỏ ra thân thiện và gần gũi, anh tự nhủ rằng mình cần phải diễn càng tự nhiên càng tốt, thế nhưng khi nam chính đang tươi cười thì bịt mắt lại cảnh báo. Đã phát hiện rất nhiều kẻ thù đang tiếp cận người bạn, nêu không thể tin rằng bịt mắt lại được kích hoạt ngay lập tức như vậy. Nêu ngước lên ngoảnh ngược ngoảnh xuôi để xem địch mà bịt mặt thông báo chúng ở đâu. Những người kia lo lắng hỏi thăm, sao thế nêu khi thấy anh ấy cứ ngó trước giòm sau. Đúng vào lúc nêu nhìn vào ba người trước mặt mình thì hệ thống thông báo, hiệu ứng độc quyền của bịt mắt phát hiện kẻ thù bê cộng. Tự động phát hiện kẻ thù đã được kích hoạt, kẻ thù sẽ được đánh dấu đỏ qua tầm nhìn của bạn những tiếng hòa vào cả tiếng nói của người đàn ông tóc rêu và ông lão tóc dài bọn họ tỏ ra vô cùng lo lắng cho sung jun liên tục hỏi cậu vẫn chưa khỏi hẳn à có lẽ không cần phải cố quá đâu hãy đi nghỉ đi sung jun như chết lặng anh sững sờ và không thể tin đoàn toàn bộ đồng đội của nhân vật nêu đều là kẻ thù sao đối diện với điều này sung jun mới nhận ra cuối cùng mình cũng hiểu tại sao nhiệm vụ này lại được xếp hạng khó khăn về mặt tinh thần rồi lúc này sung jun đã vào trong lều và ngồi trước ba người đồng đội sung jun nghĩ hiện giờ họ sẽ không định làm gì ngay trong lều đâu may thay hầu hết kỹ năng của mình đều hoạt động bình thường bỗng lão đồng đội tóc dài hỏi vậy đó là chuyện đã xảy ra à cậu đã mất đi ký ức rồi ư nêu nêu trả lời chắc vậy tôi không nhớ được gì cả về bản thân mình hay tại sao tôi lại ở đây đồng đội nữ kia liền bảo tác dụng phụ có vẻ nghiêm trọng hơn tôi tưởng sau đó cô ta nói chúng ta không có thời gian đâu nên tôi sẽ tóm tắt nhanh nêu cậu là một chiến binh và trên cương vị là tông đồ duy nhất của giáo phái thiên long nhiệm vụ của cậu là giải cứu thế giới này cậu không chúng ta đang trên hành trình đánh bại ma vương. Trong lúc chiến đấu với hắn, cậu ấy đã bị thương nghiêm trọng. Nghe thấy thế nêu bảo, vậy nên tôi mới mất trí nhớ. Cô gái kia gật đầu và nói tiếp, và ma vương phục vụ cho ma thần, hắn đang lên kế hoạch triệu hồi ma thần nếu chuyện đó xảy ra, sẽ là dấu chấm hết cho cả thế giới này. Sau khi cô gái đó tóm tắt lại tình hình thì Sung Jun cũng hiểu nó là, người duy nhất có thể giết ma vương ở thế giới này là chiến binh được thần linh chúc phúc và vì thế, mình, người đang trong tình trạng khá tệ, bị ép phải tham gia vào chuyến phiêu lưu này, thế là mình, một chiến binh sẽ phải đối mặt với đủ loại kẻ thù cho đến khi gặp được ma vương và hồi phục khả năng càng nhiều càng tốt trong khoảng thời gian đó ba người đồng đội của nêu nói thêm rằng vì cậu đã tỉnh lại và chúng tôi cũng đã nói hết cho cậu những gì quan trọng chúng tôi sẽ nói cho cậu còn lại trên đường tới ma giới lúc sau người có mai tóc rêu hỏi nêu cậu nói cậu bị mất trí nhớ à nêu gật đầu ừ người kia lại hỏi tiếp và cậu không còn nhớ tên của tôi sung run ngước mắt nhìn tỏ sự chân thành nói ừ vì tác dụng phụ sau trận chiến tôi không nhớ cậu là ai cả người có mái tóc rêu kia thở dài một tiếng như giây sau anh liền vui vẻ giới thiệu, "Tôi là Alenick, cứ gọi tôi là Alen, với cả cách cậu nói chuyện khúng núm lắm nên cứ nói sủng xã hơn đi." Nếu thấy Alen bảo vậy chỉ nhìn mà không nói gì. Tiếp theo lão tóc dài nói, "Có thể là do cậu đã bị mất trí nhớ nhưng cậu trông điềm tĩnh hơn hồi trước đấy, nhân tiện nêu cũng hỏi tên ông ta." Ông ta liền giới thiệu, "Tôi là Zepa Denner, cứ gọi tôi là Zepa, cậu thích gọi lão pháp sư già này là gì cũng được, nếu đáp, tôi hiểu rồi." Đột nhiên Alen đứng lên cười ngượng rồi bảo, dù thế giới sắp bị phá hủy đến nơi nhưng cái bụng của tôi vẫn đúng giờ quá nói rồi anh ta quay ra kêu cô gái duy nhất ê daisy đi săn trước khi đi tiếp thôi nào chúng ta đã mất hết đồ ăn rồi nên nếu không đi săn chúng ta sẽ đòi chết mất trước khi đi daisy không quên bảo với nêu cậu cứ nghỉ ngơi đi bọn tôi sẽ đi kiếm gì đó để ăn ba người họ cứ vậy lao vào rừng nhưng chỉ một lúc sau đã thu về rất nhiều chiến lợi phẩm một trong số ba người kia vứt cho nêu một con chuột chết và nói phần của cậu đây trời bắt đầu tối dần đi ba người kia quây quần bên nhau cùng ăn tối Họ nói chuyện về Nêu, Nêu đã không còn khả năng chiến binh của sự cứu rỗi được nữa rồi. Người khác sẽ đánh giá quyết định của chúng ta là bất chính, nhưng chúng ta không sai. Dù có bất chính đi chăng nữa thì đây cũng là cách duy nhất để giải cứu thế giới. Alan cắn một miếng thịt vừa ăn vừa nói, cứ đuổi cậu ta đi để cậu ta không chết rồi đưa cho tên đó là được. Daisy si nhai nhồm nhòm nói, ư thế là đủ rồi. Chúng ta sẽ làm thế. Lão Dơ Pha cũng đay nghiến nói, phải, cậu ta không còn là chiến binh hay gì nữa, chỉ là thứ công cụ để cứu thế giới mà thôi những lời nói vô nhân tính của ba tên kia đã bị sung jun nghe thấy hết mà sung jun liền biến sắc anh nhìn bọn chúng rồi tự nói một mình lũ chúng mày mình có nên giết hết chúng không ngay giây sau sung jun liền gạt bỏ ngay suy nghĩ đó khỏi đầu mình bởi vì anh ấy nhớ ra rằng điều kiện hoàn thành nhiệm vụ ngăn mình làm điều đó nếu hành xử hấp tấp sẽ chỉ khiến hậu quả tồi tệ đi hơn thôi nam chính nghĩ thêm nếu chỉ có ba tên này mình tự tin đủ khả năng giết chúng kể cả đang trong tình trạng thế này mình vẫn còn nhiều thời gian nên cứ để mắt đến chúng trước đã Kích cả sau đó đồng đội của mình cũng thường xuyên ra ngoài đi săn trong lúc di chuyển. Họ đi săn nhiều thế mà lại không chia sẻ đồ ăn cho người bị thương. Sung Jun lại nghĩ đây là một cơ hội tốt cho anh ấy vì có thể có nhiều thời gian trốn thoát khỏi nhà tù xe kéo. Sung Jun một mình đi vào rừng, trong này không có ai nên Sung Jun cả thấy đây là cơ hội tốt. Anh nghĩ, nếu thế này thì mình sẽ không bị học bắt gặp. Mình có thể luyện tập. Đang nghĩ ngợi thì một bóng đen từ sau đi tới che khuất luôn bóng của Sung Jun trên mặt đất. Khi Sung Jun ngoái đầu lại thì anh nhìn thấy một con quái vật khổng lồ đang nhai hàm răng sắc nhọn với sự thèm thuồng con mồi đến mức nhỏ cái dãi. Sung Jun tự hỏi mình vào sâu quá rồi sao nhưng không chút sợ hãi. Không biết chuyện gì đã xảy ra với con quái vật to xác đáng thương chỉ thấy hiện tại đã nằm thoi thóp dưới đất thậm chí còn đang bị Sung Jun ngậm nhòm từng miếng thịt trên cơ thể. Sung Jun quả nhiên đang rất đói anh ấy anh ngấu nghiến không dứt được còn khen nó có vị như gà vậy. Sung Jun lẩm bẩm hiện tại dù không ăn hay ngủ cơ thể mình cũng sẽ không gặp vấn đề gì với hoạt động thể chất nhưng ăn thịt chuột giết tởm thật sự kể cả là với tiêu chuẩn của mình. Sung Jun nhớ lại cảnh hàng ngày ngồi nhìn con chuột chết đám người kia vứt, không chỉ ăn uống anh ấy còn nhớ lại cách tên Alan cứ gõ nổi lúc nửa đêm. Sung Jun nói một mình, cái lũ được gọi là đồng đội của mình đó hành xử chả khác gì con nít khiến mình không thể chịu đựng được nữa. Nghĩ đi rồi nghĩ lại Sung Jun đã quyết định dừng ăn đứng dậy và bước dứt khoát về phía trước, anh quyết tâm phải giành quyền chủ động thôi. Ngay sau đó Sung Jun kích hoạt kỹ năng nhược huyết, khả năng phục hồi thương tổn trên cơ thể anh ấy đã tăng. Thoáng chốc nam chính đã về đến xe chạy tù thấy bà tên kia đang ngồi đó, Sung Jun nói, tôi ra ngoài dạo một chút. Có vẻ hôm nay mọi người đi săn về sớm hơn mọi khi nhỉ? Ánh mắt của ba tên kia nhìn Sung Jun rất tức giận. Ngay sau đó, à Daisy si bắt đầu đứng dậy và gọi tên anh trong thí luyện. Nêu đúng vào lúc cô ta đứng lên thì hệ thống cũng thông báo đã phát hiện rất nhiều kẻ thù đang tiếp cận người dùng. Hiệu ứng độc quyền của bịt mắt phát hiện kẻ thù tự động phát hiện kẻ thù đã được kích hoạt. Daisy si đi đến mang một khuôn mặt vô cùng đáng sợ. À ta nói với Sung Jun, cậu chưa hồi phục mà dám di chuyển như thế là không tốt đâu mặc dù trong đầu sung run nghĩ chắc cô thấy phiền vì tôi dám tự ý rời khỏi tầm kiểm soát của cô chứ gì nhưng anh lại cố diễn và nói tôi nằm một chỗ giết đâm ra ngùa ngạt quá ấy mà bỗng nhiên lão già dơ ba tiến lại gần sung run với bàn tay đang run lên bần bật nói cơ thể cậu sao có thể hồi phục nhanh thế được lão ta hét toáng lên tỏ ra vô cùng bất ngờ sung run đứng để cho ông ta chạm vào cơ thể mình và bình thản nói à sau khi nghỉ ngơi vài ngày tôi đột nhiên thấy khỏe hơn sung run cười nhếch môi nói tiếp nhưng thú vị thật anh nhìn chằm, chằm vào mắt của lão dơ ba rồi chất vấn lão tôi thưởng ông không phải pháp sư dạng trị liệu cơ mà dơ ba sao ông có thể ngay lập tức phát hiện ra thay đổi trên cơ thể tôi trong khi ông không phải là trị liệu sư chú trước những lời chất vấn của sung jun lão dơ ba dối như tơ vò ông ta ấp a ấp úng không biết giải thích thế nào lão liền quay ngoắt đi chạy vào xe tù còn Allen thì chữa cháy bảo với sung jun nói nhảm đủ rồi chúng ta sắp đến ma giới rồi nhanh lên sung jun vẫn tiếp tục diễn và theo bọn họ lên xe trong lúc đi đường tên dơ ba kia lại gặng hỏi nêu ký ức của cậu đã quay lại rồi ư nêu trần trừ rồi trả lời vẫn chưa như nam chính nghĩ bụng ngay từ đầu đã chẳng có gì để mà nhớ rồi. đang nói chuyện thì cả xe sốc điên lên, bên ngoài con ngựa kéo đang giống ầm lên. ba người đàn ông ra khỏi xe và chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra. họ đã đến khu vực chứa đầy ma khí gần ma giới, càng tiếp xúc với ma khí lâu cơ thể sung jun sẽ càng mệt mỏi. dai Xi nói chúng ta đang tiến vào ma giới. cô ta quay sang nói với nêu chúng ta sẽ phải đi bộ từ đây đấy nêu. xin lỗi nhưng chúng tôi không thể ưu tiên cậu được nữa. sung jun liền đáp trả một câu khiến cho à dai Xi đứng hình. anh nói không dù sao thì thế này cũng hợp với phong cách của tôi hơn. Truyền thuyết kể rằng ở quỷ giới, có một thứ quỷ khí khiến cho sinh vật chỉ cần hít phải sẽ phát điên ngay lập tức, và còn vô số quái vật có thể dễ dàng tàn sát hàng trăm người. Ngay cả những chiến binh từng đối mặt với vô vàn khó khăn cũng đồng tình rằng, dù một người có sở hữu sức mạnh siêu phàm tới mức nào thì cũng không thể tồn tại được ở quỷ giới. Sung run ngước mắt lên thấy thật sự mới lạ, đây chính là quỷ giới sao? Đến quỷ giới mà cậu cũng không nhớ à, hẳn là cậu đã mất toàn bộ ký ức rồi, Allen nói còn lão dơ ba từ từ đi đến từ đằng sau trên tay cầm một thanh kiếm được băng bó rất kỹ lưỡng lão đưa cho sung jun và nói nhận lấy đi có lẽ cậu đã quên nó nhưng đây là những thứ vũ khí cậu coi như sinh mạng mình đấy nó chính là thanh kiếm lúc sau hình ảnh của sung jun đang ở trong một trận chiến trước mặt anh là hàng chục con quái vật khổng lồ phiên bản đó của sung jun thật sự đang vật lộn để chống trả anh lẩm bẩm cứ tưởng lâu dần mọi chuyện đã ổn rồi chứ nhưng chỉ cần nghĩ lại quãng thời gian đau khổ đó tôi không thể nào chịu nổi sung jun tự nhủ tôi một kẻ khi đó yêu ới tột cùng chỉ biết tuyệt vọng mong chờ niềm tin và sự giúp đỡ từ đồng đội mình nhưng rồi sao họ lại có thể nói đến đây cảm xúc của sung jun như trào dâng nhưng chính vào lúc này thì ánh mắt của phiên bản sung jun này bỗng sáng rực lên đằng sau là một tiếng hét lớn đó chính là từ sung jun phiên bản nêu trong thí luyện nêu lao đến với sự hào hứng và đầy tự tin nhập vào thân thể của sung jun kia sau đó dứt khoát tiến lên găng tay tự chế của thám tử giá b cộng và hiệu ứng đặc biệt đánh giá tình hình đã được kích hoạt do quỷ khí ở đây hòa hợp với bạn tinh thần lực sẽ không bị tiêu hao do vị trí tích tụ quỷ khí dày đặc mana của bạn đã cộng hai hệ thống thông báo khi nhìn thấy sung Jun phiên bản nêu lao hùng hổ vào trận chiến với lũ quái khổng lồ ba tên kia đứng ngoài nói cậu ta vẫn luôn nóng vội như thế dù ta đã can ngăn nhiều lần nhưng hẳn do cậu ta đã mất đi trí nhớ do vậy mới hành động lỗ mãng như vậy tên Allen nói nhưng hiện giờ sẽ khó mà tự mình đối đầu với lũ quái vật cứ yểm hộ cậu ta ở sau thôi cho cậu ta chiến đấu đến khi mệt lử đi đó là như những gì cậu ta muốn Allen còn bảo rằng để tên coi cậu ta có tuyệt vọng khi chiến đấu như thế không nêu ở trong trận chiến trong chốc lát đã hạ gục liên tiếp hàng chục con quái vật không những thế còn không để cho tên nào thân thể nguyên vẹn anh trực tiếp phân cái xác thành nhiều mảnh một cách dứt khoát nghe thế tiếng động bên trong ba tên được gọi là đồng đội bị một phen hú hồn cả ba người bọn họ chỉ biết mở to hai mắt nhìn cảnh tượng trước mắt đó là cảnh một mình nêu đối diện với cả đàn quái vật trong khi đám quái vật điên cuồng lao đến thì nêu chỉ đứng nguyên tại chỗ nêu thật ra đã lên sẵn kế hoạch anh đợi cho đám quái vật tập trung lại gần chỗ mình sau đó tung một chiêu uy lực thông qua cây kiếm thần một nguồn năng lượng được tung thẳng dáng thẳng về phía của đám quái vật bọn chúng dính bẫy đau đớn chỉ còn biết thét lên những tiếng thất thanh trong ngọn lửa đang cháy bừng bừng tuy nhiên khi ngọn lửa được dập tắt lũ quái vật vẫn sống sờ sờ ra đó thậm chí còn gầm gừ ác liệt hơn cả khi bị lửa thiêu nêu tay vẫn lăm lăm thanh kiếm lẩm bẩm thứ này mạnh dã man nhưng vẻ mặt lại vô cùng thích thú vì nam chính nghĩ rằng có lẽ mình sẽ nhận được dị nặng đó bất ngờ trong thí luyện này cũng nên trở lại với ba tên đồng đội của nêu bọn họ đang ngồi quanh đống lửa và thủ thủy với nhau nêu đã hoàn toàn quên lãng chúng ta có khi cũng mất đi một phần kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường. Daisy si gương mặt gian tà nói, vậy nên, lựa chọn của chúng ta là không thể tránh khỏi. Mọi người thấy sao, nhưng ta đã dùng ký ức và quyền năng của cậu ta làm vật tế cho thần Long còn gì. Ba giờ hắn ta cũng nói, thật kỳ lạ, kể cả khi cậu ta đã không hề nhớ gì nữa, như thế này, nhìn vẫn giống như cậu ta đã có kinh nghiệm chiến đấu hàng chục năm rồi vậy. Tên Alan kia gương mặt tỏ ra ganh ghét nói về nêu một cách đai nghiến, chết tiệt, tại sao hả nêu, sao cậu chỉ càng mạnh hơn chứ buổi tối hôm đó nêu trở về và ngồi ăn tối cùng cả ba tên kia thế nhưng bầu không khí này làm nêu có chút nghi ngờ khoảng im lặng kỳ lạ bao trùm dù một binh sĩ lười biếng trở nên mạnh mẽ và đánh bại lũ quái vật chẳng có lấy một người đồng đội nào vui lòng về điều ấy nêu thấy sự thù ghét lo lắng tội lỗi sợ hãi anh chỉ cảm nhận được cảm xúc tiêu cực mà thôi bữa tối nhanh chóng kết thúc tất cả quay trở lại lều ngủ đêm hôm đó nêu đang nằm ngay ngắn trên giường thật ra nêu không hề có ý định ngủ đêm nay anh ấy đợi ba tên kia đi ngủ rồi một mình ra ngoài rất nhanh chóng nêu đã ở ngoài khu vực lều trại anh chưa đi mà đứng đó hướng ánh mắt về phía trước rồi tự hỏi có nên đi lên kia không nhỉ vào lúc này quyền năng gia tốc tức thì đã kích hoạt đã tiêu hao thánh lực ngay lập tức di chuyển tới địa điểm trong tầm mắt người dùng thời gian khôi phục quyền năng này là 10 phút quả nhiên có tí sức mạnh và hiệu quả hơn hẳn chỉ trong chớp mắt kể từ khi thân thể sung run giật lên sau đó khoảng chừng 3 giây nam chính đã có mặt tại nơi mà anh muốn đến là đỉnh của ngọn núi đằng xa kia chính bản thân anh ấy sử dụng còn phải thốt lên ồ nơi đó cách đây khoảng 50 km vậy mà mình lại đi được xa như vậy chỉ với một lần dùng nó quyền năng gia tốc tức thì dĩ năng này cũng đỉnh quá đi khi không có ba tên đồng đội trong thí luyện kia sẽ gọi nam chính bằng tên sung jun để thấy rõ nhân vật hơn sung jun tiếp tục ngoái lại nhìn khoảng cách mình đã dịch chuyển thật ra anh ấy đã từng di chuyển xa chừng ấy một lần rồi như trên mặt chữ trong tầm mắt nam chính sẽ không thể vượt qua nếu có vật cản cản lại như là một bức tường nhưng khi chiến đấu anh ấy có thể sử dụng như can giờ phản đòn và trong tình huống nguy hiểm nó còn có thể được sử dụng như thoát hiểm sung jun nhếch miệng cười và nghĩ mình đã nhận được một quyền năng với một số khả năng phi thường điều này làm sung jun vô cùng tự tin sung jun vẫn đang lơ lửng giữa không trung cơ thể anh tỏa ra một nguồn năng lượng xanh biếc đôi mắt của sung jun cũng nhuốm một màu xanh do lúc này kỹ năng hỏa long nhã đã được kích hoạt nói qua về thánh long kiếm xét cộng sát thương cộng 40%, mươi trí mạng cộng 40%, mươi ma pháp cộng 40%. mươi thanh kiếm mà long thần đã tự mình chúc phúc cho anh hùng chỉ khi phán xét điều xấu thánh long kiếm mới có thể phát huy toàn bộ tác dụng khi truyền thánh lực vào hiệu ứng độc nhất thánh quang sẽ được kích hoạt khi thánh quan được kích hoạt ánh sáng mang năng lượng của rồng sẽ được hình thành bao quanh thanh kiếm đối với lời cầu nguyện thành khẩn phước lành sẽ được kích hoạt khi được kích hoạt bằng cách hiến tế cho long thần người dùng sẽ được ban cho sức mạnh tạm thời khi đối đầu với quỷ và quái vật hiệu ứng độc nhất trừng phạt sẽ được kích hoạt khi kích hoạt trừng phạt tất cả chỉ số sẽ cộng 7 khi đối đầu với những thực thể ma quái khi kích hoạt trừng phạt người dùng có thể sử dụng sức mạnh của rồng để chống lại thực thể ma quái khi kích hoạt trừng phạt ma lực của bạn sẽ không bị tiêu hao dù vậy Vật phẩm thánh kiếm sẽ tự động bị phá hủy một khi thách đấu giả Han Sung Jun rời khỏi tầng 16 thí luyện cá nhân và sẽ không được dùng vì những mục đích khác. Sung Jun cảm thấy năng lực của thánh kiếm đúng là tuyệt vời nhưng nó là một vật phẩm giới hạn chỉ được dùng duy nhất trong thử thách của tầng 16. Mình nên sử dụng giác quan của kiếm và dần dần hấp thụ năng lực của thánh kiếm. Không đợi lâu huyết chân truy giả liền được kích hoạt. Một cơn mưa màu đỏ đổ ào xuống phía dưới nơi mà bầy quái vật đang trực chờ. Nghe thấy tiếng động lạ đám quái vật ngơ ngác nhưng bọn chúng đã phát hiện ra quá muộn. Khi bọn chúng vừa ngước mắt lên thì đồng loạt hứng chịu một trận huyết chân nó như một thanh kim loạt đầu nhọn đâm xuyên thẳng qua cơ thể của từng con quái đám chúng nó lần lượt bị tấn công mà đau đớn thét lên vang cả khu rừng ngay sau đó tất cả đồng loạt giạt sang hai bên nhường đường cho nhân vật chính han sung jun xuất hiện anh đáp từ trên cao xuống vừa đi vừa hứng thú nói bắt được mấy con chuột bạch rồi sung jun sau đó cắm mũi của thánh kiếm xuống một tảng đá khi anh dơ nó lên đã trở thành đào thiên kiếm uy lực thanh kiếm này có kỹ năng thôn phệ a cộng thành thạo n trên a hiệu ứng có thể hấp thụ độc nhất của kỹ năng từ vật phẩm thuộc loại kiếm Thanh thanh kiếm này có 3 hiệu ứng độc nhất. Thôn Phệ có thể hấp thụ được hai kỹ năng. Sung Jun nghĩ rằng đây là năng lực tốt nhất để chọn đã rõ ràng rồi. Kỹ năng Thôn Phệ cũng lập tức được kích hoạt. Hệ thống thông báo Sung Jun có thể hấp thụ hiệu ứng độc nhất của kỹ năng từ vật phẩm thuộc loại kiếm. Lựa chọn nhanh chóng được hoàn tất. Kỹ năng Thánh Quang S trừ đã được hấp thụ hoàn tất. Số lượt sử dụng Thôn Phệ chỉ còn lại 1 trên hai. Tiếp tục một lựa chọn khác đã được hoàn tất. Kỹ năng Trừng phạt S đã được hấp thụ hoàn tất. Số lượt sử dụng Thôn Phệ còn lại không trên hai. Hệ thống thông báo rằng đã hết lượt sử dụng kỹ năng Thôn Phệ. Kỹ năng thôn phệ sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Sung Jun nghĩ dù có vẻ mình đã hấp tấp sử dụng hết lực của năng lượng quý giá như thôn phệ rồi, nhưng bỏ lỡ năng lực của thánh kiếm thì thật uổng phí, đặc biệt là thánh quang. Sức mạnh của thánh quang, nó có thể tạo ra thứ sức mạnh còn mạnh hơn cả khiên phản đòn được nạp đầy, và hơn hết, nó sẽ không tốn thời gian như khiên phản đòn và có thể được dùng ngay tức khắc. Sung Jun gọi tên thánh quang thì nó liền được kích hoạt. Nhờ hấp thụ nó như kỹ năng, Sung Jun có thể sử dụng nó mà không cần đến thánh kiếm. Sau đó Sung Jun liền kiểm chứng sức mạnh bằng cách tạo ra một quả cầu ánh sáng ngay trước mắt mình. Tuy nhiên khi đang thử nghiệm Nam Chính cảm thấy có điều gì bất ổn. Chưa kịp để Sung Jun định hình một tiếng nổ lớn phát ra khiến cho Nam Chính giật bắn mình. Sung Jun ngã bổ ngửa ra đấy, cùng lúc đó kỹ năng nhược huyết cũng được kích hoạt, Sung Hun ngỡ ngàng, tự hỏi cái gì thế, sao mình không thể kiểm soát được ảnh hưởng của hướng bắn và nó phát nổ ngay lập tức thế. Sung Jun không ngờ được rằng anh đang ngồi giữa một đám quái vật. Ánh mắt đầy phẫn nộ Sung Jun chửi đám quái là lũ khốn tức giận nam chính liền dùng thánh quang dạy cho lũ quái một bài học một màn cho nổ tung chấn động ở chính giữa đám quái khiến cho bọn chúng đứng ngơ ngác sung sung tỏ ra khó hiểu khi nó vẫn hoạt động tốt khi dùng với thánh kiến mà tại sao bỗng sung sung nhớ ra điều gì đó anh nghĩ nếu không sử dụng ma lực mà là dùng thánh lực để kiểm soát nó thì sao sung sung liền triệu hồi thánh quang nam chính cảm nhận được một luồng sức mạnh lớn đang được mình tạo ra nó đã làm cho sung sung thỏa mãn và anh nở một nụ cười rất mãn nhãn nói phải chính là thánh lực nhân cơ hội đang có đám quái tập trung ở đó sung run tung thẳng nguồn năng lượng tạo ra vào bọn chúng đám quái vật ngu ngốc đứng thẫn người ra đó lần lượt từng phía bị sung run tiêu diệt vô cùng dứt khoát anh ấy khoái chí cười lớn rồi nói giờ mình có thể tự do dùng nó rồi tiếp theo đó sung run chuẩn bị dốc toàn lực xem thánh quang hoạt động mạnh mẽ ra sao quả nhiên một nguồn năng lượng lớn khủng khiếp xuất hiện che kín cả không gian xung quanh nam chính đúng vào lúc này tên alen đang đi vệ sinh trong rừng nghe thấy tiếng động lạ tên này ngoảnh đầu lại nhìn hắn sừng sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Mặc dù Sung Jun đã ở cách đó 50 km nhưng từ phía của tên Allen vẫn có thể quan sát được hết luồng ánh sáng dài và thắp sáng cả vùng trời. Sau khi triển khai toàn lực không gian quanh Sung Jun chỉ còn là một mảnh đất trống trải với những tảng đá hòn đất không nguyên vẹn. Sung Jun thích thú phá lên cười, anh tấm tắc khen năng lực này khủng rát. Sau đó Sung Jun lại tiến đến mở màn hình cảm biến của hệ thống, anh thấy bản thân đã đạt được thành tựu người thừa kế Long Thần, nhận được quyền năng đặc biệt Long hóa. Vì hình phạt cho thí luyện đặc biệt hiện tại, việc nhận quyền năng bị hạn chế, khi thí luyện kết thúc, nhưng quyền năng sẽ trở lại bình thường. Sung Jun đang có chút thắc mắc về Long Hóa. Hệ thống lại tiếp tục cung cấp thông tin, Long Thần đã cảm nhận được sự hiện diện của thách đấu giả Han Sung Jun. Long Thần đang nhìn chằm chằm vào thành tựu của thách đấu giả Han Sung Jun, Long Thần khá hứng thú với thách đấu giả Han Sung Jun, Long Thần đề nghị nhận đồ đệ thách đấu giả Han Sung Jun. Không một chút chần chừ Sung Jun thẳng thừng từ chối đề nghị. Tuy nhiên hệ thống vẫn liên tục phát lên lời đề nghị nhận đồ đệ với thách đấu giả Han Sung Jun. Sung Jun vẫn kiên định từ chối, cho đến khi phát lên tới lần thứ ba thấy Sung Jun từ chối thì hệ thống mới nhiễu loạn lên gương mặt khó xử có chút lo lắng của sung jun dự đoán rằng có vẻ mình lỡ đụng phải một vị thần phiền phức rồi đây song việc sung jun lại quay trở về lều với ba tên kia anh vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường tuy nhiên lần này suy nghĩ của sung jun cứ quanh quẩn nghĩ về long thần anh nghĩ dựa trên cốt truyện của tầng 16, đó là vị thần đang bảo vệ thế giới này nhưng với mình kẻ đã từng bị một vị thần đe dọa mạng sống trước đây mình thật sự không có mấy ấn tượng tốt về họ sau khi chọn ra một anh hùng để giải cứu thế giới mình không thích cái cách họ không trao cho vị anh hùng đó sức mạnh để có thể làm được điều mà người đó mong muốn, thế nên thế giới này mới lụi tàn. Thế nên mình không sử dụng hiệu ứng độc nhất cầu nguyện của thánh kiếm, nên mình sẽ không bị họ để ý và không làm ra những hành động đụng chạm tới họ. Ban nãy mặc dù Sung Jun từ chối nhưng đến tối về rồi vẫn bị làm phiền, trong lúc ăn Sung Jun cũng không yên. Hệ thống cứ liên tục phát lên thông báo Long Thần đề nghị nhận đồ đệ với thách đấu giả Han Sung Jun. Sung Jun toát cả mồ hôi nghĩ bụng mình lại đang dính phải một vị thần khác rồi, ổng không thấy mệt à? Sung Jun không trả lời thì câu hỏi lại hiện lên. Long Thần hỏi tại sao một kẻ vô giá trị như bạn lại dám từ chối lời đề nghị của ngài ấy. Sung Jun vẫn im lặng nhưng trong đầu thầm nghĩ ổng là tiếp thị hay gì thế. Mình cũng chẳng muốn mua. Dường như hệ thống không có ý định buông tha cho Sung Jun, nó tiếp tục phát lên thông tin. Long Thần nhấn mạnh lựa chọn của bạn thật ngu ngốc. Rồi là một loạt thông báo khác. Long Thần nhấn mạnh rồi một ngày bạn sẽ nhận ra sự vĩ đại và sẽ muốn trở thành đệ tử của ngài ấy. Thần khảo nghiệm cười lớn trước sự kiên trì thảm hại của Long Thần. Thần bóng đêm nói nếu bị từ chối rồi thì biến đi đừng có ở đó quấy rầy nữa. Long thần nói thách đấu giả Han Sung Jun hãy suy nghĩ lại rồi ẩn đi sự hiện diện của mình. Quản trị viên Thiết Huyết Bạo Vương khen ngợi sự cương quyết của Khế Ước giả và thấy nhẹ nhõm. Quản trị viên Bạch Hạc Kiếm sư thừa nhận ý chí của Khế Ước giả và thấy tự hào. Quản trị viên Quân binh Tàn Thế thấy quyết định của bạn thật thú vị. Sung Jun ngồi mà ung hết cả tai lẫn não. Bỗng nhiên Alan cất tiếng nói làm cho thông báo dừng lại. Anh ta nói rằng tôi nghĩ là có một con quỷ cấp cao đang luyện tập ở gần đây. Anh ta còn kể lại rằng đêm qua tôi thấy một chùm tia sáng bắn ra từ ngọn núi không để Allen nói hết câu, Sung Jun liền chen vào bảo chắc cậu tưởng tượng đấy. Allen lại nói không không tôi thật sự. Sung Jun tiếp tục bảo chắc cậu tưởng tượng đó. Lão dơ ba cũng nói tôi từng đọc được một tài liệu ma tháp về những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện lân cận quỷ giới do quỷ khí gây ra. Tốt nhất là cứ xem như đó là hiện tượng tự nhiên do quỷ gây khí gây ra đi. Daisy si thấy thế thì bảo nói cho logic thì làm gì có con quỷ cấp cao nào lại đi luyện tập ở nơi khỉ ho cò gái này. Alan nghe hai người kia cũng có lý thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đêm hôm đó sung run lại thoát khỏi sự nghi ngờ của ba tên kia và tiến vào rừng đánh nhau với lũ quái vật dù cứ lặp đi lặp lại những trận chiến thế này thật nhàm chán mình có thể sử dụng một vài năng lực trong quá trình này sung run liền cho kích hoạt thần thoại vị cứu tinh của tận thế sau đó còn kích hoạt thêm hiệu ứng sự cứu rỗi tất cả năng lực vĩnh viễn tăng thêm 0,7. vì hình phạt của thí luyện đặc biệt là hiện tại tất cả năng lực đã bị giảm tăng năng lực vĩnh viễn không được áp dụng một khi thí luyện kết thúc tăng năng lực sẽ trở lại bình thường phạm vi của hiệu ứng vị cứu tinh của tận thế sẽ lớn đến đâu nhỉ sung jun tự hỏi và bảo rằng mình còn chưa hiểu hết về nó một lúc sau hiệu ứng cầu đạo cũng được kích hoạt vì không có tín đồ nào nên thánh lực sẽ không được cường hóa sung jun đã học được nhiều thứ từ giai thoại mới nhận được này tín đồ mà năng lực cầu đạo nhắc tới là gì đây sung jun nghĩ có vẻ cứu rỗi thường kích hoạt khi mình cứu ai đó yếu hơn và cậu đạo sẽ không kích hoạt nếu họ không phục vụ hay là tín đồ của mình mọi thứ đang rất suôn sẻ và đồng đội của mình đang làm tốt trận chiến của họ có lẽ mọi việc diễn ra tốt đẹp là do mình đã một mình quét sạch kẻ địch Hôm đó Sung Jun tiến và ba tên đồng đội tiến đến một căn biệt thự rất lớn, ba người kia chỉ cần đi theo sau còn việc mở đường thì được Sung Jun lo liệu hết. Bất cứ con quái vật nào cản đường sẽ ăn ngay một nhát chém lìa đời, thoáng chốc bọn họ đã tới được cổng vào. Sung Jun thấy ba người kia đứng im đó thì quay lại hỏi, không vào à, giờ kẻ gác cổng của lâu đài ma vương đã ngã xuống rồi, chúng ta vào thôi. Nếu có gì đó thay đổi, thì chắc chắn là sắc mặt của họ đang dần cứng đờ lại do mình đang thể hiện ngày càng nhiều sức mạnh, Sung Jun quan sát và nghĩ trong đầu. Sau đó anh tự mở cánh cổng ra, bốn người họ bắt đầu tiến vào. Đang đi thì Allen hỏi, Nêu, thật ra cậu không bị mất trí nhớ đúng không? Nêu quay lại nói, cậu nghĩ sao cũng được, câu trả lời khiến cho Allen chỉ biết câm nín. Ba giờ liền nói, được rồi, cứ tập trung vào trận chiến trước mắt đã. Lão ra lấy ra một lọ thuốc rất lớn đưa cho Nêu rồi bảo anh ấy hãy uống thứ này đi, nó là thuốc tăng sức mạnh hạng hiếm. Lão còn nói thêm, cậu sẽ phải đụng mặt với ma vương sớm thôi, sao cậu không uống nhỉ? Sung Jun cầm lấy lọ thuốc anh ngắm nghiếm một hồi rồi nói, thuốc ư, chắc không có độc đâu nhỉ, ha ha, Câu nói này đã làm cho Ả à Đai si bị nhột ngang. Cô ta liền chạy ra diễn bằng cách nói to như thế khẳng định với đồng đội, nêu, cậu đang nghi ngờ chúng tôi ư, nêu đáp lại, không, tôi chỉ giận mọi người chẳng giúp tôi gì cả, nhưng giờ lại nhận được thứ này, không, thứ quý giá như này thì cảm động quá. Nói xong anh uống lấy uống để, ngay khi thứ chất lỏng đó vừa vào cơ thể anh thì hệ thống thông báo bạn đã bị trúng độc của quỷ đói bóc ở quỷ giới. Trong 5 phút, độc sẽ lan ra khắp cơ thể và bạn sẽ không thể sử dụng ma lực. Đúng lúc đó sung run ngã quỵ xuống và nôn đầy máu ra sàn. Hệ thống cảnh báo, hiệu ứng độc nhất của bịt mắt b cộng đã tự động phát hiện kẻ thù gần quanh đây rất nhiều kẻ thù đang tiếp cận người dùng khi sung jun còn đang chưa thể đứng dậy được thì ba tên kia kẻ cầm giáo người cầm cung đứng chuẩn bị để giết đồng đội nêu của mình tên khốn khiếp alen gương mặt độc ác nói đừng hận chúng tôi nhé nêu chúng tôi không còn lựa chọn nào khác tuy nhiên sung jun vẫn còn rất tỉnh táo nghe thấy mấy lời này khiến cho anh ấy phải nở ngay một nụ cười ba tên khốn kiếp kia đã nhìn thấy và chết đứng tại chỗ lúc này nêu mới ngước lên và nói không ngờ đồng đội của tôi lại toàn là lũ phản bội thú vị đấy